có thể chuyển động, có thể mở miệng nói chuyện. Tiêu Phàm hơi gật đầu, trầm giọng nói: tại hạ Tiêu Phàm, Kim Châu Thành Bách Hùng Đường Lang Chung Tiêu Phàm, Triệu Thiên Khuê Hòa Thượng sư thúc đồng thời lên tiếng kinh hô. Phạm Đạo Hiếu, a không không không, Tiêu Đạo Hiếu, ngươi chính là Kim Châu Thành vị kia Y Thánh. Tiêu Phàm Tiêu Y Thánh, chốc lát, còn sư thúc kêu la, lại là kinh ngạc lại là kích động. Y Thánh không dám nhận, chính là hạnh Lâm Đồng Đạo nâng đỡ, còn sư thúc trương đại chủy chố mắt nửa ngày bỗng nhiên trùng điệp vỗ đầu của mình mất cười nói ta nhìn dặm xa xôi đi kim châu thành tìm kiếm y thánh nhưng lại không biết y thánh đang ở trước mắt xem ra ta đôi mắt này có thể móc xuống miệng bên trong là nói như vậy ngữ khí lại quả thực vui vẻ hắn lần này tiến về kim châu thành mặc dù không có tìm tới tiêu y thánh lại nghe được không ít liên quan tới vị này trẻ tuổi y thánh truyền thuyết đối tiêu phàm tất cả mọi người khen ngợi có thừa nếu như trước mắt vị này thật sự là kim châu thành tiêu y thánh kia liền không có gì đáng lo lắng, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đối bọn hắn ngỗi võ cửa bất lợi. Tiêu tiên sinh, mời ngươi vô luận như thế nào muốn giúp chúng ta ngỗi võ cửa một thanh, chỉ cần chữa khỏi ta sư huynh bệnh, người chính là chúng ta ngỗi võ cửa đại ân nhân, ngỗi võ trên cửa dưới, đều đều cảm kích tiên sinh đại ân đại đức. Lập tức, còn sư thúc hai tay ôm quyền, xá dài tới đất, cung cung kính kính nói. Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, một cỗ đại lực tuôn ra, đem còn sư thúc nâng lên, mỉm cười nói, còn đạo hữu miễn lễ, trị bệnh cứu người chính là thầy thuốc vốn phân đã tiêu mỗ đến nơi này triệu môn chủ bệnh tình tự nhiên sẽ hết sức đúng đúng nhiều tạ tiêu tiên sinh mắt thấy đại lực vào tới mình thế mà không có chút nào kháng cự chi lực liền theo nguồn sức mạnh này đứng thẳng người còn sư thúc càng là lại kinh lại đeo xem ra người này thật không phải là bình thường trung kỳ tu sĩ công lực chi sâu xa tại đồng bậc tu sĩ phía trên tiêu phàm lập tức quay người đưa tay phải ra ba ngón tay khoác lên triệu thiên khuê trên cổ tay, xong nghi cao lại, hai mắt nhẹ nhàng bắt đầu hiếp mắt, ngưng thần bắt mạch. Triệu thiên khuê lập tức bình tức tĩnh khí, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Sau một lát, tiêu phàm buông lỏng tay ra chỉ, nhíu mày nói, triệu đạo hiếu là luyện công thời điểm xảy ra ngoài ý muốn, bệnh này cây tại trong biển thần thức, xa so bình thường bệnh tình muốn càng khó trị lý. Mời đạo hữu đem tu luyện công pháp khẩu quyết cùng trước kia chỗ phục đan dược đan phương giao cho ta xem một chút tại tu chân giới, muốn xem xét môn phái khác tu luyện công pháp, tự nhiên là thiên đại kiêng kỵ, nhưng tiêu phàm lấy lang trung thân phận nói lời như vậy, lại là thiên kinh địa nghĩa. Không hiểu rõ bệnh tình, lại như thế nào trị liệu. Triệu thiên khuê thân là đứng đầu một phái, cũng là cực người quyết đoán vật, nghe vậy chỉ là thoảng qua xứng sở ngơ ngác một chút, liền là liên tục gật đầu, nói, cái này hiển nhiên, mời tiêu tiên sinh tới trước bỏ đi dâng trà. Tại hạ tự nhiên đem hết thảy ngọn nguồn đều chi tiết báo cho tiên sinh được tiêu phàm ống tay áo lắc một cái, 36 mai liễu diệp phi đao thu hồi lại. Triệu Thiên Khuê lập tức khôi phục hành động tự do, không quá mức não nhưng cũng thoảng qua một choáng. Không có những này liễu diệp phi đao, hắn trong biển thần thức kia cỗ loạn lưu, lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Lập tức Triệu Thiên Khuê cưỡng ép đem kia cỗ loạn lưu ép xuống, đưa tay mời khách. Hắn hiện đang ở cung điện, vừa rồi đã bị chính hắn đánh đến nát bét, ngay cả đỉnh điện đều đồng loạt vén đi, thực tế không phải đãi khách chỗ. Triệu Thiên Khuê liền đem Tiêu Phàm dẫn tới một chỗ khác thiền điện, cung xin mời ngồi, sớm có tỷ nữ dâng lên linh quả, trà thơm. "Triệu môn chủ, người tu luyện bộ công pháp này, hẳn không phải là quý môn truyền thừa công pháp a? Ta vừa rồi tại trong cơ thể của ngươi, tra được hai cỗ hoàn toàn khác biệt thần niệm chi lực. Một cỗ trầm tĩnh bình yên, một cỗ khác lại 10 điểm cuồng bạo, hiển nhiên là sau tới tu luyện Tiêu Phàm vừa ngồi xuống, cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề. Triệu Thiên Khuê lấy làm kinh hãi, cảm giác sâu sắc thán phục, nói, ngay cả cái này đều có thể điều tra ra, Tiêu tiên sinh thật sự là thần hồ kỳ kỹ, một đời y thánh, danh bất hư truyền, tại hạ bội phục cực kỳ. Tại hạ tu luyện bộ công pháp này, xác thực không phải bản môn truyền thừa, mà là tại dưới ngẫu nhiên đạt được. Tên gọi vô cực thái thanh quyết. Vô cực thái thanh quyết, Tiêu Phàm cũng có chút trợn tròn mắt, đây là hắn lần đầu nghe tới cái tên này, tại vô cực thuật tàng bên trong không có vô cực thái thanh quyết ghi chép bất quá tiêu phàm rất nhanh liền khôi phục chấn định có lẽ chỉ là một loại trùng hợp trên thế giới này còn có không ít cái khác lưu phái công pháp cũng là lấy vô cực mệnh danh mời triệu môn chủ đem cái này vô cực thái thanh quyết cho ta xem một chút tốt mời tiêu tiên sinh chờ một chút triệu thiên khuê bận biểu tức phân phó đủ hưng tử lấy một mảnh thẻ che tới thiếp ở trên trán của mình một lát sau đưa cho tiêu phàm tiêu phàm thần niệm chi lực quét qua một mảnh pháp quyết liền là ra hiện tại trong đầu của hắn vô cực thái thanh quyết năm chữ to, chiếu sáng dạng dỡ. Tiêu phàm lập tức nhìn xuống đi, song mi kìm lòng không đặng nhào lên, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Triệu thiên khuê, còn sư thúc, đủ hưng tử bọn người khẩn trương nhìn qua hắn, ai cũng không dám lên tiếng, sợ ảnh hưởng đến hắn. Đây tuyệt đối là vô cực truyền thừa, pháp quyết chỉ nhìn một nửa, tiêu phàm liền có thể 100% kết luận, đây nhất định là vô cực truyền thừa. Cùng vô cực môn những công pháp khác, trên nguyên lý là tương thông. Mà lại, đây là chuyên môn tu luyện lực lượng thần thức công pháp. Mặc dù tại Nam Châu Đại Lục, tu luyện lực lượng thần thức nhất tiếng tăm lừng lẫy chính là thái cực môn thái cực thông thiên quyết, lại cũng không biểu thị vô cực môn tu luyện lực lượng thần thức công pháp không xuất sắc. Chỉ là tương đối mà nói, vô cực môn hạo nhiên chính khí càng thêm nổi danh. Xem ra chính mình ở trung thổ giới kế thừa vô cực truyền thừa, thật đúng là 10 điểm không trọn vẹn, vô cực môn có thật nhiều công pháp, mình căn bản liền chưa nghe nói qua. Nhất là quan trọng chính là, cái này vô cực thái thanh quyết tại tiêu phàm xem ra, cùng Hạo Nhiên chính khí đồng dạng, đường hoàng chính đại. Không mang mảy may tà khí, làm sao Triệu Thiên Khuê sau khi luyện tập, lực lượng thần thức sẽ trở nên cực kỳ cuồng bạo đâu? Rất hiển nhiên, đây không phải vô cực thái thanh quyết vấn đề, mà là Triệu Thiên Khuê tu luyện không đúng phương pháp vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, có lẽ cái này vô cực thái thanh quyết luyện tập, nhất định phải lấy Hạo Nhiên chính khí làm căn cơ, mặc kệ là vô cực môn loại kia công pháp tựa hồ cũng cùng hạo nhiên chính khí có thiên ti vạn lũ liên hệ, rất khó triệt để lột rời đi. Tỷ như Long Tượng Tổ sư tử viết vô cực Long Tượng công, thuần túy luyện thể chi thuật, cũng giống vậy muốn lấy hạo nhiên chính khí làm căn cơ. Vô cực môn cho tới bây giờ đều không có đi đường tắt công pháp. Triệu Thiên Khuê không có tu luyện qua hạo nhiên chính khí, tùy tiện luyện tập vô cực thái thanh quyết, tự nhiên rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Bộ công pháp này, Triệu môn chủ ngày sau không thể luyện thêm, đây là vô cực môn truyền thừa vô cực môn hết thảy trọng yếu công pháp, đều là lấy hạo nhiên chính khí làm căn cơ, triệu môn chủ không phải vô cực truyền nhân, không có tu luyện qua hạo nhiên chính khí. Vẹn vẹn tu luyện loại này, vô cực thái thanh quyết, có hại vô ích trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, tiêu phàm mới chậm rãi buông xuống thẻ tre, nhẹ nói. Cái này hiển nhiên, khẳng định không còn dám luyện, triệu thiên khuê bận biểu tức nói, sắc mặt dần dần lại trở nên khó coi thân thể cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, còn sư thúc kêu lên, sư huynh, ngươi, hắn tự nhiên nhìn ra được triệu thiên khuê bệnh lại muốn phát tác triệu thiên khuê xong quyền nắm chặt răng cắn phải lạc lạc rung động trong mắt lại dần dần đỏ tiêu phàm ống tay áo lắp một cái một cái bình ngọc nổi lên hắn bắt lấy bình ngọc từ đó đổ ra một viên đậu nành lớn đan dược đưa tới triệu thiên khuê trước mặt nói triệu môn chủ nơi này có một viên định thần đan người trước ăn vào đi tốt tốt đa tạ nhiều tạ tiêu tiên sinh triệu thiên khuê cũng không khách khí vội vàng tiếp nhận đan dược nhìn cũng không nhìn, ngửa cổ một cái liền nuốt xuống. Mặc dù hắn là lần đầu cùng tiêu phàm gặp mặt, nhưng cũng không lo lắng tiêu phàm sẽ hại chính mình. Nếu như tiêu phàm thật sự là ngỗi võ cửa địch nhân, vừa rồi chế trụ hắn thời điểm, đại khái có thể đem hắn một trưởng đánh chết, không có hắn vị này nguyên anh trung kỳ tu sĩ, ngỗi võ cửa ai còn là tiêu phàm địch thủ. Tiêu phàm bằng sức một mình, cũng có thể diệt hết ngỗi võ cửa cả nhà, hoàn toàn không cần thiết dùng thuốc đến hại hắn viên đan dược kia là tiêu phàm tự mình luyện chế cực phẩm định thần đan, bên trong liền chứa 10.000 năm định gió quả. 10.000 năm định gió cây ăn quả, tại Nam Cực Tiên ông Linh Dược vườn bên trong liền trồng vào một gốc. Tiêu phàm một thân một mình hành tẩu giang hồ thời điểm, ngược lại là không cần thiết luyện chế nhiều như vậy đan dược, nhưng đã thân là bách hùng đường đại lang bên trong, từ lại coi là chuyện khác. Một chút trị bệnh cứu người đan dược, nhất định phải tinh luyện một nhóm tùy thân mang theo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mới không tới mức đọa y thánh to lớn tên tuổi. Cái này định thần đang ứng nghiệm như thần, vừa ăn vào không bao lâu, triệu thiên khuê liền ngừng lại run rẩy ngồi thẳng thân thể, hai mắt nặng lại trở nên sáng người có thần, tẩu hỏa nhập ma triệu chứng, nửa điểm cũng không nhìn thấy. Nhiều tạ tiêu tiên sinh ban thuốc, một đời y thánh, danh bất hư truyền. Triệu thiên khuê ôm quyền nói, chân thành vô so, dù coi như trước kia đối tiêu phàm thân phận hơi có hoài nghi, lần này cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Tiêu phàm trầm ngâm nói, triệu môn chủ cái này định thần đan cố nhiên là đối chứng chi dược lại chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị gốc triệu môn chủ là luyện công tẩu hỏa nhập ma không hề tầm thường muốn triệt để trị tận gốc quả thực muốn phí chút sức lực nhưng tại hạ vội vã muốn đi nhạc tây quốc lại là trì hoãn không được triệu thiên khuê kinh hãi vội vàng nói tiêu tiên sinh vô luận như thế nào nhất định phải mời ngươi giúp người giúp đến cùng tại hạ tất có thâm tạ còn sư thúc cũng ở một bên nói đúng vậy a à, tiêu tiên sinh Tục ngữ đều nói người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Ngỗi võ cửa dù nhỏ, một chút linh thạch vẫn phải có, nhất định sẽ không bạc đái Tiên sinh. Tiêu Tiên sinh đi nhạc Tây quốc có chuyện gì, bỉ môn có thể phái người đi làm. Mặc dù nói chính tả bất lưỡng lập, nhưng mọi người cùng ở tại nhạc Tây địa khu, mặc kệ là nhạc Tây quốc cái kia cái tông môn, tổng cũng phải cấp chúng ta ngỗi võ cửa mấy phân chút tình. Mọn tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói chuyện này ta không thể mượn tay người khác người bên ngoài phải tự mình đi còn sư thúc gấp, nói, tiêu tiên sinh, ngươi nếu là không tin được những cái kia đệ tử cấp thấp, vậy tại hạ tự mình đi nhạc Tây Quốc đi một chuyến như thế nào? Mặc kệ bao nhiêu gian nan sự tình, tại hạ liều mảng cũng muốn làm tốt, tất không khiến tiêu tiên sinh thất vọng. Đa tả còn đạo hữu ý đẹp, tại hạ tâm ý đã quyết. Như vậy đi, triệu môn chủ cũng không cần tâm lo, ta lưu lại cho ngươi một bình định thần đan, mỗi một viên thuốc, chỉ ít có thể quản nửa tháng. Cái này một bình đan dược, đầy đủ dùng hơn nửa năm. Tại hạ lần này đi nhạc Tây Quốc, nhanh thì một tháng, chậm cũng bất quá hai ba nguyệt, tất nhiên sẽ chạy về Hồng Vũ Thành. Đến lúc đó nhất định vì triệu môn chủ trừ tận gốc bệnh này tiêu phàm trầm giọng nói, ngữ khí kiên định vô so. Bình này định thần đan, có giá trị không nhỏ, bất quá lấy tiêu phàm hiện tại thân gia cũng không phải rất để ý, tạm thời cho là đổi lấy vô cực thái thanh quyết đại giới. Tiêu phàm tin tưởng, có vô cực thái thanh quyết, tăng thêm thái thanh hoa linh đan, lại thêm hắn thuần khiết vô so hạo nhiên chính khí, không ra mấy năm, thần trí của hắn chi lực lại muốn nâng cao một bước, đuổi sát những cái kia tu vi thâm hậu vô so hậu kỳ đại tu sĩ, thậm chí còn hơn. Thần niệm chi lực càng mạnh, tác chiến thời điểm liền càng có thể cướp được tiên cơ, tác dụng chi lớn, khó mà đánh giá. Hắn vừa mới có thể tùy tiện chế trụ cùng giai triệu thiên khuê, lực lượng thần thức vượt xa đối thủ, cũng là trọng yếu nguyên nhân. Triệu thiên khuê không chịu được hỏi, tiêu tiên sinh vội vã đi nhạc Tây Quốc, đến cùng có gì nhiệm vụ khẩn cấp có lẽ bỉ môn có thể từ bên cạnh tương trợ một chút sức lực. Tiêu tiên sinh cố nhiên thần công cái thế, nhạc Tây Quốc dù sao cũng là ma đạo tông môn chiếm cứ, nhiều hơn mấy phân cẩn thận, tóm lại là tốt. Tiêu phàm nói, không dối gạt triệu môn chủ, tại hạ bạn gái, là thiên thai tông đệ tử, nghe nói ma thú công thành, cho nên tại hạ phải gấp lấy chạy tới triệu thiên khuê hơi kinh hãi, nói, thì ra là thế. Bất quá thiên thai thành đã bị ma thú công phá, dưới mắt thiên thai tông các đệ tử, đều tụ tập tại ma diễm thành, Nơi đó là Hắc Ma giáo tổng đàn sở tại địa. Hắc Ma dạy một chút chủ Hắc Ma vương, không biết Tiêu Tiên sinh có nghe nói qua hay không người này. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói, có nghe thấy, nhưng biết không nhiều Tiêu Tiên sinh có chỗ không biết, cái này Hắc Ma vương đối ta cùng tu sĩ chính đạo thành kiến cực sâu. Như Tiêu Tiên sinh bạn gái hay là tại Thiên Thai thành, tất nhiên là tới lui tự nhiên, chắc hẳn Ninh tông chủ cũng sẽ không làm khó tiên sinh. Nhưng bây giờ tại Ma Diễm thành, lại là Hắc Ma giáo hang ổ, Tiêu Tiên sinh đi hướng nơi đó cần phải cẩn thận một chút tiêu phàm cười nhạt một tiếng, nói, cái này cũng không có gì. Ta chỉ là đi mang ta bạn gái rời đi, cũng không phải là cùng hắc ma giáo khai chiến. hắc ma vương nếu là thông tình đạt lý, cũng liền thôi, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Hắn như chính xác vô lễ quấy nhiễu, tiêu mỗ cũng không để ý gặp một lần vị này nhạc Tây quốc tu chân giới đệ nhất cao thủ lời nói ở giữa không mang nửa phân hỏa khí, lộ ra cực kỳ tự tin. Triệu Thiên Khuê liền buồn bực một chút, hắn mặc dù cũng không e ngại hắc ma giáo cùng hắc ma vương đơn đả độc đấu nhưng cũng không có nắm chắc tất thắng nghe tiêu phàm một hơi này rõ ràng chính là nói hắc ma vương nếu là thức thời cũng liền thôi nếu thật là không biết tốt xấu tiêu y thánh không ngại hảo hảo giáo huấn một chút hắn bất quá tiêu phàm vừa rồi chế trụ hắn quả thực không cần tốn nhiều sức nói như vậy cũng không tính khoác lác quá mức đâu còn sư thúc nhịn không được nói tiêu tiên sinh như vào ngày thường ma diễm thành cùng hắc ma giáo trong mắt người tự nhiên hào không phải sợ. Chỉ là tình hình dưới mắt lại có chỗ khác biệt, nhạc Tây Quốc một nửa quốc gia đã bị ma thú chiếm cứ, nhạc Tây Quốc bát đại ma tông tinh nhuệ, đều tụ tập tại ma diễm thành, người đông thế mạnh, lại là khó đối phó. Bát đại ma tông, nhạc Tây Quốc không phải chín đại ma tông sao, tiêu phàm hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, triệu thiên khuê cười nói, trước kia đúng là chín đại ma tông, nhưng 10 năm trước, phu linh cốc chính thức bị hắc ma giáo chiếm đoạt, hai nhà kết hợp một nhà, Vu Linh Cốc Thái Cốc Chủ, Thành Hắc Ma Vương song tu bạn lữ. Cho nên nhạc Tây Quốc hiện tại chỉ còn lại có bát đại ma tông. Hắc Ma giáo thế lực, lại bởi vậy phóng đại, đem mặt khác bảy đại ma tông đều ngăn chặn có loại sự tình này. Tiêu Phàm cảm thấy kinh ngạc, cái này thật đúng là có chút không tưởng được. Vu Linh Cốc vậy mà liền dạng này bị Hắc Ma giáo chiếm đoạt. Xem ra năm đó hắn diệt sát ân lão quái, xác thực đối Vu Linh Cốc thực lực sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Vũ Linh Cốc Thái Cốc chủ một mình khó chống, rốt cục vẫn là không thể gánh vác. Không gì hơn cái này vừa đến, Hắc Ma giáo đúng là thực lực đại trướng. Cũng may Tiêu Phàm cũng không phải rất để ý, hắn lần này tiến về Ma Diễm Thành, chỉ là muốn đem Trần Dương mang đi, rời đi cái này địa phương nguy hiểm, cũng không phải là muốn cùng Hắc Ma Vương không qua được, nghĩ đến cũng sẽ không có quá lớn phiền phức. Mặc kệ Hắc Ma Vương đối tu sĩ chính đạo lớn bao nhiêu thành kiến, liệu tất sẽ không dễ dàng đắc tội một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ cần biết hôm nay tiêu phàm, sớm đã không là năm đó tiêu phàm. Nhạc Tây quốc thủ Đô Ma Diễm Thành, một mảnh túc sát chi khí, cả tòa thành thị toàn bộ giới nghiêm, đối hết thảy ra vào tu sĩ đều kiểm tra cực nghiêm. Tình hình là tại đột nhiên liền hỏng, ngay tại trước đây không lâu, không có dấu hiệu nào, lệ thú Sơn Mạch liền xông ra đại lượng ma thú, sẽ tiến vào Sơn Mạch đi săn cơ hồ tất cả tu sĩ đều quét sạch sành xanh, lập tức phá tan lệ thú hoang nguyên phong ấn đại trận, trùng trùng điệp điệp giết tới thiên thai thành hạ sau đó chính là ác chiến thiên thai thành luân hãm cho tới bây giờ ngắn ngủi thời gian mấy tháng nhạc tây quốc quốc gia đã không có gần một nửa ma thú rất nhanh liền sẽ đẩy đi vào ma diễm thành hạ ma diễm thành toàn thành giới nghiêm trừ thiên thai tông tàn dư đệ tử toàn bộ tiến vào ma diễm thành cùng sớm đã cùng hắc ma giáo hợp hai là một phu linh cốc hắc ma giáo còn muốn cầu nhạc tây quốc cái khác lục đại ma tông đều từ bỏ nơi ở của mình toàn tuyến co vào cố thủ ma diễm thành ma thú số lượng thực tế quá nhiều chỉ dựa vào lấy hắc ma giáo một phái chi lực, lại thêm vu linh cốc cùng thiên thai tông sức mạnh còn sót lại, căn bản liền không đủ để giữ vững ma diễm thành. Nếu như không đồng tâm hiệp lực, tập trung binh lực phòng thủ ma diễm thành lời nói, kết quả có thể nghĩ, chỉ có thể là bị ma thú tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng toàn bộ nhạc tây quốc luân hãm, bát đại ma tông triệt để hủy diệt. Cái khác lục đại ma tông cứ việc rất không tình nguyện từ bỏ nơi ở của mình, nhưng cũng biết hắc ma giáo nói có lý, tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Quan trọng trước mắt lại không ôm thành đoàn kia đó là một con đường chết cũng không phải là không có người cân nhắc hướng quốc gia khác rút lui nhưng vậy cũng chưa chắc thấy chính là chuyện tốt đây cũng không phải là đơn giản rút lui việc quan hệ tài nguyên lại phân phối quốc gia khác tu chân tông môn tuyệt không dễ sống chung chớ đừng nói chi là nhạc tây quốc chín đại ma tông nhiều năm trước đã từng đem chính đạo tông môn đuổi ra ngoài sớm đã kết xuống thâm cửu đại hận bây giờ muốn những cái kia chính đạo tông môn một lần nữa tiếp nhận bọn hắn đem vốn là khẩn trương tu chân tài nguyên lại để cho ra một bộ phân tới cho bọn hắn sống yên phận sớm làm không muốn làm cái này nằm mơ ban ngày cùng nó ăn nhờ ở đậu kéo dài hơi tàn còn không bằng liều chết một trận chiến chỉ cần giữ vững ma diễm thành tương lai liền không phải là không có khôi phục toàn bộ nhạc tây quốc hy vọng hắc ma vương phái đi quốc gia khác cầu viện tín sứ còn không có hồi báo trước đó lẫn nhau oán hận chất chứa quá sâu Nhạc Tây quốc chín đại ma tông thậm chí còn bắt qua không ít những tông môn khác kim đan hậu kỳ tu sĩ, tham dự lễ thú hoang nguyên đánh cược. Loại này tàn bạo hành vi, nhất là lọt vào chính đạo tông môn bài xích cùng thống hận. Bất quá tin tưởng tại ma thú uy hiếp phía dưới, những này chính đạo tông môn cuối cùng vẫn là sẽ cân nhắc rõ ràng lợi và hại được mất, hướng nhạc Tây quốc phái ra viện binh. Nếu không, một khi nhạc Tây quốc toàn bộ luân hãm, chẳng những bát đại ma tông tàn dư ma đạo tu sĩ sẽ tuôn ra tiến vào quốc gia khác tranh đoạt tài nguyên cùng địa bàn chen chúc mà đến ma thú cũng rất khó đối phó. Cùng nó ở địa bàn của mình đánh, đem hết thảy đánh đến nát bét, còn không bằng tại nhạc Tây Quốc đánh. Chí ít đập nát là gia sản của người khác, bút chướng này, mỗi vị trưởng giáo đều sẽ tính. Cho nên hiện tại ma diễm thành, chẳng những túc sát, mà lại chen chúc không chịu nổi. Các đại ma tông một lần nữa vạch phân địa bàn, trong thành giàn xếp lại, các loại tranh đấu tự nhiên không thể tránh được. Cũng may tu sĩ cấp cao coi như đầu não thanh tỉnh, Điều tranh đấu mở một con mắt nhắm một con mắt, không để ý tới, tranh đấu lớn quyết không cho phép phát sinh. Trong thành trật tự, miễn cưỡng còn có thể duy trì phải xuống dưới. Cứ việc ma diễm thành đã giới nghiêm, nhưng lại chưa hoàn toàn phong thành, hay là cho phép các tu sĩ ra vào, chỉ là kiểm tra nghiêm khắc cực kỳ. Cái này khó không được tiêu phàm, đem thiên diệu cùng huyến thuật cùng yêu đao tông ẩn nặc thuật hòa làm một thể về sau, thiên huyến diện càng là thiên biến vạn hóa, đừng bảo là cửa thành những cái kia tu vi không cao thủ vệ, liền xem như cùng giai tu sĩ, không có tu luyện đặc thù thần thông, bình thường cũng điều tra không đến hắn hình dáng. Tiêu phàm trực tiếp đem tu vi của mình ép đến kim đan sơ kỳ cảnh giới, ngụy trang thành vu linh cốc đệ tử, tiến vào nhập ma diễm thành. Hắn tùy thân mang theo thổ ma ngẫu, mãnh liệt như thế linh vu khí tức, để hắn ngụy trang thành vu linh cốc đệ tử cơ hồ không chê vào đâu được, mà lại hắc ma giáo chiếm đoạt vu linh cốc chưa lâu, vì trấn an, đối vu linh cốc đệ tử tương đối khách khí, tận lực tạo điều kiện dễ dàng tiêu phàm không tốn sức chút nào liền tiến vào thành. Mặc dù dưới mắt toàn bộ ma diễm thành đều rất chen chúc, nhưng ở thành đông thiên thai tông tổng đàn sở tại địa, hay là trật tự giành mạch. Vào đêm, một cái cổ kính trong đình viện sáng lên ánh sáng nhu hòa. Trong phòng khách, mập mạp nam trưởng lão ngay tại người tiếp khách. Nam trưởng lão là thiên thai tông ba vị nguyên anh tu sĩ một trong, cũng là gần với tông chủ ninh khinh ngữ cao thủ, ngày bình thường luôn luôn hồng quang đầy mặt, tiếu dung chân thành. Dưới mắt, nam trưởng lão lại sắc mặt vàng như nến, mặc dù cũng là đầy mặt tiếu dung, lại có vẻ rất có mấy phân cứng đờ, ánh mắt lại là khẩn trương lại là xấu hổ, khí thức trên thân cũng không phải 10 điểm ổn định, lúc mạnh lúc yếu, phảng phất vừa mới đặt chân nguyên anh cảnh giới. Một chút liền có thể nhìn ra, nam trưởng lão thụ thương không nhẹ. Ngồi tại nam trưởng lão đối diện, thì là một tên nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi áo bảo đen thiếu niên, mặt mũi tràn đầy kiêu căng chi khí, cao cao tại thượng bộ dáng cho dù ai thấy trong lòng lại cực không thoải mái. Vị này áo bảo đen thiếu niên nhìn qua hết sức trẻ tuổi, thậm chí là ngây ngô non nớt, nhưng hai mắt ở giữa, lại tràn đầy lõi đời già dặn, ngạo khí bức người. Trên thân lộ ra linh lực ba động cũng cực mạnh, ẩn ẩn đã có nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào trung kỳ cảnh giới. Nam trưởng lão dù coi như tại thời kỳ toàn thịnh, so sánh với áo bảo đen thiếu niên, cũng còn có vẻ không bằng, lại càng không cần phải nói hiện tại bản thân bị trọng thương, chân nguyên tổn hao nhiều có thể bảo chủ nguyên anh cảnh giới, đã coi như là hắn vận khí cực dai, còn vận dụng chuẩn bị nhiều năm chuẩn bị ở sau. Tại vị này gần với hắc ma vương áo bảo đen trước mặt thiếu niên, nam trưởng lão xác thực rất khó cứng rắn được, chỉ có thể bồi 10 điểm cẩn thận. Dù sao bây giờ toàn bộ thiên thai tông đều xem như ăn nhờ ở đậu. Nam hiền đệ, các người thiên thai tông đến cùng là cái gì chương trình? Tổng như thế đẩy ba ngăn bốn, không khỏi quá không có thành ý đi. Chẳng lẽ là cố ý tại qua loa cha mỗ không thành? Áo bào đen thiếu niên đem chén trà trong tay trùng điệp bỗng nhiên tại hoa lê bàn trà gỗ bên trên, nổi giận đùng đùng nói, thần thái kiêu căng, ông cụ non. Nam trưởng lão bồi cười, rất khó khăn nói, cha huynh, chuyện này, thực tế không phải nam mỗ có thể làm chủ. Người cũng biết, Trần Dương là ninh sư tỷ nhất yêu quý đệ tử, coi như tại ma thú công thành thời điểm, sư tỷ tình nguyện mình thụ thương, cũng muốn hộ nàng chu toàn. Bây giờ ninh sư tỷ đang lúc bế quan chữa thương, lại không có đạt được nàng cho phép thời điểm, Nam mỗ thật không dám điểm cái này đâu, còn xin cha huynh có thể thông cảm một hai áo bảo đen thiếu niên cười lạnh một tiếng, nói, nam trưởng lão, người đây chính là tại gạt ta đi. Vì đối phó ma thú, đen sư huynh chuyên môn sáng tạo một cái ngũ hành đại trận, cần ngũ hành linh thể tu sĩ chủ trì đại trận, hiện tại liền kém kim thuộc tính linh thể, quý tông Trần Dương Trần Sư Điệt, đúng lúc là kim thuộc tính thuần linh thể, là chủ trì ngũ hành đại trận canh kim trận nhãn nhân tuyển tốt nhất. Như vào ngày thường, đương nhiên phải cùng ninh tông chủ thương nghị nhưng tình hình dưới mắt không giống, sự cấp tòng quyền. Chẳng lẽ Ninh Tông Chủ cả một đời bế quan không ra, chúng ta liền cả một đời dạng này hao tổn không thành. Liền coi như chúng ta hao tổn nổi, ma thú nhưng không có tốt như vậy kiên nhẫn. Một khi ma thú đẩy đi vào chúng ta ma diễm thành dưới, đến lúc đó, lầm đại sự, xin hỏi ai có thể xứng đáng trách nhiệm này. Nam trưởng lão vẫn như cũ bồi khuôn mặt tươi cười, liên tục gật đầu, tựa hồ đối với áo bảo đen thiếu niên lời nói rất tán thành, trong mắt lại cực nhanh hiện lên một vòng thần sắc chán ghét. Nam trưởng lão, ta cũng biết, Trần Sư Điệt là ninh tông chủ ái đồ, trời sinh kim thuộc tính thuần linh thể, tu luyện các người thiên thai tông, rợi kim quyết, làm ít công to, tiến cảnh cực nhanh, ngắn ngủi số trong 10 năm, liền từ trúc cơ trung kỳ tiến dài đến trong kim đan kỳ, là hiếm thấy thiên tài tu luyện. Ninh tông chủ đem hy vọng đều ký thác ở trên người nàng, trông cậy vào nàng ngày sau có thể đem thiên thai tông phát dương quang đại nhưng ngươi cũng muốn rõ ràng, dưới mắt chống cự ma thú tiến công mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Bất luận cái gì tông phái bất kỳ tu sĩ nào, đều muốn vì thế hết sức. Đây cũng không phải là vì chúng ta hắc ma giáo, càng là vì các ngươi thiên thai tông. Nếu như trận chiến này lại bại, ma diễm thành khó giữ được, xin hỏi nam trưởng lão, thiên thai tông còn có thể đi nơi nào đặt chân. Áo bào đen thiếu niên đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tiếp cận nam trưởng lão, thần thái càng thêm hùng hổ dọa người nam trưởng lão mặt sắc một trận âm một trận tinh, quai hàm chống lại chống, cắn răng, thấp giọng nói, cha trưởng lão, xin thứ cho tại hạ vô lễ. Nam mỗ làm sao nghe nói, cái kia ngũ hành đại trận, không phải xuất từ hắc giáo chủ chi thủ, mà là vu linh cốc thái đạo hữu đề nghị. Chủ trì ngũ hành đại trận người, cũng không phải phổ thông tu sĩ, mà là huyết ma ngẫu. Đem chúng ta thiên thai tông có tiền đồ nhất đệ tử phái đến các ngươi hắc ma giáo đi chủ trì trận pháp gì, cũng liền thôi, vì chống cự ma thú, nguyên bản nên đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối ngoại. Nhưng các ngươi lại nghĩ đến muốn đem êm đẹp một tên thuần linh thể đệ tử luyện chế thành huyết ma ngẫu, vậy liền không khỏi khinh người quá đáng. Coi như Trần Dương không phải thiên thai tông tông chủ sủng ái nhất đệ tử đích truyền, chỉ là thiên thai tông phổ thông truyền nhân, cũng nhất định không dung người khi dễ như vậy. Nói hưu nói vượt, nam trưởng lão nói còn chưa dứt lời, áo bào đen thiếu niên liền một tiếng gào to, đánh gãy hắn, ánh mắt trở nên hung dữ, cơ hồ muốn một ngụm đem nam trưởng lão nuốt xuống. Nam trưởng lão, là ai truyền loại này lời đồn, cái gì huyết ma ngẫu, quả thực là nói hưu nói vượn, cha huynh tuyệt đối không được hiểu lầm, ta cũng chỉ là tin đồn. Nam trưởng lão hai tay lắc lắc, luôn miệng nói, lúc trước mới nghe được lời đồn đại này thời điểm, ta cũng cảm thấy là lời nói vô căn cứ, hung hăng gian dậy người kia dừng lại. Chỉ là, gần đây miệng tiếng rào rạt, truyền đi có cái mũi có mắt, tại hạ cũng không khỏi có chút bận tâm. Mặc dù nói, chống cự ma thú là đại sự, nhưng tám đại tông môn lục lực đồng tâm, hiệp lực nhất trí, cũng là rất trọng yếu. Nếu là chúng ta nội bộ cũng không thể đoàn kết, tương hỗ lên ngờ vực vô căn cứ, lại như thế nào có thể đối phó được ma thú. Nam trưởng lão thần thái mặc dù khiêm cung, lời nói ra lại là hào nghiêm túc, nói rõ chính là trực chỉ hắc ma giáo luyện chế huyết ma ngẫu. Phu Linh cốc vốn chính là lấy luyện chế ma ngẫu nghe tiếng, cái kia cũng không có gì. Nhưng như bây giờ không cho thiên thai tông nửa phần mặt mũi, trực tiếp muốn đem Trần Dương mang đi, không khỏi khinh người quá đáng. Dù là thiên thai tông dưới mắt thực lực lại không tốt, dạng này sự tình cũng quyết không thể đáp ứng. Bằng không mà nói, thiên thai tông ngày sau còn thế nào tại nhạc Tây Quốc đặt chân. Hắc hắc, nói như vậy, nam trưởng lão là tình nguyện tin tưởng truyền ngôn, cũng không tin cha mỗi lời nói rồi. Đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta không cho nam huynh mặt mũi. Áo bào đen thiếu niên trong mắt hung quang lấp lóe hung tận quát. Mang cho ta đi lên. Theo một tiếng này hô quát, ngoài cửa lập tức vang lên một trận ồn ào. Chỉ thấy mấy người xô xô đẩy đẩy, đi vào cửa tới. Đi đầu một người, chính là Trần Dương. Nhìn ra được, Trần Dương nhận cấm chế nào đó, mặc dù có thể hành động tự nhiên, Trần Nguyên Pháp lực lại nhận giam cầm, hoàn toàn bất lực kháng cự bên người mấy người xô đẩy, chỉ là hướng bọn hắn trợn mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy phẫn hận chi sắc. Nam trưởng lão giật nảy cả mình, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, gắt gao tiếp cận Trần Dương bên người một người, phẫn nộ quát, cách hiên, đây là có chuyện gì? Đứng tại Trần Dương bên người người này, khoảng 40 năm tuổi, thân hình cao lớn thẳng tắp, dung mạo tuấn lãng, ngược lại là dài một bộ tốt túi ra, chính là thiên thai tông nội đường chấp sự, tông chủ ninh khinh ngữ đệ tử đích truyền cách hiên, ngày bình thường chuyên môn phụ trách ninh đón mang đến, tại thiên thai tông kim đan hậu kỳ tu sĩ bên trong, tính được là đại danh đỉnh đỉnh. Dù coi như tại toàn bộ nhạc Tây Quốc, cũng rất có mấy phân danh khí. Cách hiên cười hì hì, hì hướng nam trưởng lão vừa chắp tay, nói nam sư thúc đệ tử phụng mệnh đem trần sư muội đưa đến phụng mệnh người phụng mệnh của ai khiến nam trưởng lão càng là lửa giận công tâm phụng mệnh lệnh của ta áo bảo đen thiếu niên ở một bên lạnh lùng nói liếc mắt liếc nam trưởng lão thế nào nam trưởng lão cảm thấy không ổn a à. nam trưởng lão không để ý tới hắn trực tiếp đối cách hiên quát cách hiên ngươi là thiên thai tông đệ tử đích truyền dám ăn cây táo rào cây sung ngươi đây là khi sư diệt tổ thật to gan nam trưởng lão tức giận đến một gương mặt thành màu gan heo. Áo bào đen thiếu niên cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, nam trưởng lão, nói quá lời. Người cũng đừng quên, tất cả nhạc Tây Quốc Tông Môn, bất luận lớn nhỏ, đều minh thể ước. Cộng đồng tôn ta hắc ma giáo cầm đầu, tôn ta sư huynh hắc ma vương vì minh chủ. Nhưng có hiệu lệnh, đều nghiêm túc tuân theo, chẳng lẽ đều là nói tốt chơi phải không? Bây giờ ta đã đen, tối ma lệnh thân từ hạ đạt chỉ lệnh, cách sư điệt phụng mệnh làm việc, có cái gì không đúng. Nam trưởng lão cả giận nói, cha trưởng lão, thể ước đúng là có. Nhưng cộng tôn hắc ma giáo cầm đầu, tôn đen sư huynh vì minh chủ, đó cũng là bảo cảnh an dân, nhất trí đối ngoại. Cũng không phải nói các người hắc ma giáo có thể tùy ý can thiệp những tông môn khác nội bộ sự vụ, càng không phải là nói các người có thể tùy ý bắt đi những tông môn khác để tử áo bảo đen thiếu niên cười lạnh nói, chỉ cần là vì đối phó ma thú, kia là được rồi cách hiên. Nam trưởng lão tức giận đến không có cách nào, chỉ là hướng về phía cách hiên gầm thét ngươi dám phản bội sư môn liền không sợ môn quy trừng phạt a à. khi sư diệt tổ chịu lấy rút hồn luyện phách chi hình cách hiên có chút khiếp đảm nhìn qua áo bảo đen thiếu niên một chút thấy áo bảo đen thiếu niên lộ ra cổ vũ thần sắc lập tức liền can đảm thẳng sống lưng nói sư thúc đệ tử phụng hắc ma khiến làm việc có thể nào gọi phản bội sư môn khó nói chúng ta thiên thai tông cùng hắc ma giáo không phải minh hữu a à. nếu là minh hữu ta vì minh chủ làm việc có thể nào gọi khi sư diệt tổ cách hiên vốn là linh răng khéo mồm khéo miệng những lời này nói ra quả nhiên có mấy phân ngụy biện ngươi nam trưởng lão tức giận đến trên cổ gân xanh nổi lên nửa ngày im lặng áo bào đen thiếu niên từ tốn nói nam trưởng lão ngươi cũng đừng quá lo nghĩ cái này là vì chống lại ma thú vì chúng ta nhạc tây quốc tám đại tông môn đại cục dù coi như ninh tông chủ khải quan mà ra cũng không trách được trên đầu ngươi thật muốn hỏi tội mời nàng đến tìm cha mỗ tốt đi một lời đã xong áo bào đen thiếu niên vung tay lên, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Trần Dương đã bắt đến, kia cũng không cần phải ở đây tốn nhiều miệng lưỡi, nam trưởng lão trong lòng dễ chịu cũng tốt, không thoải mái cũng được, làm gì để ý tới. Chậm đã, nam trưởng lão hét lớn một tiếng, thân thể nhoáng một cái, liền hướng ngoài cửa cướp đi, muốn ngăn ở áo bảo đen thiếu niên phía trước. Ninh sư tỷ đang lúc bế quan chữa thương, dưới mắt thiên thai tông lấy hắn làm chủ, vô luận như thế nào, cũng quyết không thể để đen người của ma giáo cứ như vậy đem sư tỷ nhất yêu quý đệ tử mang đi. Nếu không, sư tỷ khải quan về sau, mình thật là không tiện bàn giao. Áo bào đen trên mặt thiếu niên giữ tợn chợt hiển, ống tay áo lắc một cái, một cỗ to lớn tự lực bỗng nhiên hướng nam trưởng lão đánh tới. Nam trưởng lão không phòng hắn sẽ bỗng nhiên động thủ, bất ngờ không đề phòng, né tránh đã không bằng, chỉ có thể cũng là một trưởng đánh ra, lấy cứng trọi cứng. Phanh tiếng ầm vang bên trong, nam trưởng lão rên lên một tiếng, mập mạp thân thể về sau thẳng bay ra ngoài trọn vẹn bay ra ba bốn trượng xa mới miễn cưỡng đứng vững bước chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt oa phun ra một ngụm máu tươi vốn đã vàng như nến sắc mặt trở nên càng thêm hào không bóng sáng áo bào đen thiếu niên khóe miệng hiện lên một tia diếu cợt chi ý chậm rãi đưa bàn tay thu về lãnh đạm nói nam trưởng lão thổ thương chưa lành hay là tính dưỡng điều tức tốt tùy tiện không nên tức giận miễn cho tổn thương càng thêm tổn thương không tốt giải quyết tốt hậu quả liền phiền phức nam trưởng lão mặt tái nhợt bên trên đột nhiên lại dâng lên một đoàn dị dạng đỏ ửng gắt gao tiếp cận áo bảo đen thiếu niên răng cắn phải lạc lạc rung động trên huyệt thái dương gân xanh giật giật chỉ muốn xông tới cùng hắn liều cái chết sống chỉ tiếc vừa rồi một trưởng kia cũng làm cho nam trưởng lão triệt để tỉnh táo lại nguyên bản vẫn tồn tại điểm kia may mắn tâm lý cũng ném không còn thấy bóng dáng tăm hơi thực lực của hai bên tranh lệch còn tại đó không phục cũng được phục trải qua ma thú công thành một trận chiến thiên thai tông ba tên nguyên anh tu sĩ, một người chiến tử hai người trọng thương, thực lực sớm đã không lớn bằng lúc trước. Bây giờ lại là tại ma diễm thành, tại người ta hắc ma giáo trên địa bàn, nhà mình còn có phản đồ nội ứng ngoại hợp, cái này rất nhiều bất lợi chung vào một chỗ, dựa vào cái gì cùng hắc ma giáo khiêu chiến. Cách hiên, hôm nay người chỉ cần dám mang theo Trần Dương đi ra nơi này một bước, liền mãi mãi cũng là ta thiên thai tông phản đồ. Sớm muộn có một ngày, chịu lấy kia rút hồn luyện phách chi hình nam trưởng lão cắn răng kêu lên thấy tình như vậy hình cách hiên cũng là không thèm đếm xỉa cười hắc hắc khắc không quan tâm nói sư thúc ngươi nói quá lời ta phụng hắc ma khiến làm việc sư thúc nếu là trách phạt tại ta đó chính là xem thường hắc giáo chủ xem thường cha trưởng lão xem thường hắc ma giáo người minh chủ này chi vị là mọi người công nhận cũng không phải người nào tự mình phong coi như sư phụ ta ở đây hắn cũng không thể trách ta nói đến đây cách hiên trên mặt hiện lên một vòng phẫn hận chi sắc ngữ khí cũng âm lãnh xuống tới, nói đến, ta hiện tại đến cùng còn tính hay không là sư phụ ta đệ tử, ngay cả ta chính mình cũng không biết qua nhiều năm như vậy, sư phụ trong lòng cũng chỉ có một trần dương, nơi nào còn có bóng dáng của chúng ta. Tốt xấu ta cũng vì thiên thai tông làm nhiều chuyện như vậy, không có có công lao còn cũng có khổ lao, sư phụ dựa vào cái gì đem ta nội đường chấp sự thân phận đều quăng ra. Ở trong mắt nàng, chúng ta những đệ tử này toàn cộng lại, cũng chống đỡ không được trần sư muội một cây đầu ngón tay út. Đã như vậy, thì nên trách không cho chúng ta muốn tự tìm đường ra áo bảo đen thiếu niên cười ha ha một tiếng, nói, cách sư điệt nói có lý, cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo. Tại nhạc Tây Quốc, chỉ cần phụng hắc ma khiến làm việc, liền nhất định sẽ đạt được khen thưởng. Ai dám kháng cự, đó chính là cùng chúng ta hắc ma giáo là địch. Vâng, đa tạ cha sư thúc khích lệ, cách hiên liên tục không ngừng hướng áo bảo đen thiếu niên cúi dặp người, kính cẩn vạn phần nói. Hắn ngầm thi đánh lén, chế trụ Trần Dương, nguyên bản liền hạ ngoan tâm. Muốn rời khỏi bấp bênh, ăn bữa hôm lo bữa mai thiên thai tông, khác ném minh chủ. Bây giờ đã công khai cùng nam trưởng lão không nể mặt mũi, đương nhiên phải cực lực nịnh bợ lấy lòng cha trưởng lão mới được, nếu không chẳng phải là muốn hai đầu không dựa vào. Đứng lên đi, theo ta đi, đen sư huynh nhất định sẽ không bạc đãi người vâng, đa tạ hắc giáo chủ, đa tạ cha sư thúc dìu dắt, đệ tử ngày sau nhất định kiệt lực cống hiến sức lực. Cách hiên lập tức chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều nhẹ ba lượng cơ hồ muốn lâng lâng. Phi, không muốn mặt, ngay tại hắn vừa mới ngẩng đầu nháy mắt, Trần Dương bỗng nhiên một ngụm xì tại trên mặt hắn. Hướng hắn trợn mắt nhìn, bộ ngực đầy đặn cao cao nâng lên, gấp rút chập trùng, thực tế tức giận đến hung ác. Cách hiên vội vàng trốn về sau tránh, liên tục không ngừng đưa tay lau mặt, trong mắt cuồng nộ chi sắc chợt lóe lên, lập tức liền âm cười lên, gắt gao tiếp cận Trần Dương, lạnh lùng nói, Trần Sư muội hắc hắc, nhiều năm như vậy, người cũng đủ. Người một ngoại nhân, chạy đến chúng ta Thiên Thai tông đến, thanh nguyên bản chúng ta nên có đổ vật một thanh cướp đi, còn có để hay không cho người qua rồi. Trước kia là sư phụ sủng ái ngươi, chúng ta có bất mãn đi nữa, cũng chỉ có thể đánh rất răng cùng máu nuốt, giận mà không dám nói gì không nghĩ tới a. À. Ngươi cũng có hôm nay. Cách Hiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười cực kỳ đắc ý. Áo bào đen thiếu niên cũng không ngăn cản, ngược lại hai tay chắp sau lưng, lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, khóe miệng hiện lên một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Từ đến bọn hắn nội chiến, đây chính là đà kích Thiên Thai tông sĩ khí thời cơ tốt nhất. Thiên Thai tông thực lực vẫn luôn tại nhạc tây quốc các lớn trong tông môn xếp hạng thứ hai, là hắc ma giáo mạnh nhất hữu lực đối thủ cạnh tranh. Bây giờ đại bại thua thiệt, thực lực đại tổn, vừa vẫn nhân cơ hội này, mới hảo hảo chèn ép bọn hắn một phen, để bọn hắn triệt để minh bạch, tại bây giờ nhạc tây quốc chỉ có một cái lão đại. Ngươi cái kia nhân tình đâu, gọi là Tiêu Phàm, đúng không? Hắn làm sao không tới cứu ngươi a? hắn không phải cùng lệ thú sơn mạch yêu thú quan hệ mật thiết sao không phải có hóa hình yêu thú chỗ dựa sao như bức hống hống lợi hại a à? hắn bây giờ ở nơi nào mắt thấy ngươi liền muốn bị luyện thành huyết ma ngẫu làm sao còn chưa tới cứu ngươi đây ngươi gọi a à, ngươi lớn tiếng gọi nhìn có người hay không tới cứu ngươi ha 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 cách hiên lần nữa ngửa đầu cười to thần tình trên mặt lại là đắc ý lại là thống khoái thậm chí còn mang theo mấy phân điên cuồng chi ý tiêu phàm đến muốn lột da của ngươi, rút gân của ngươi." Trần Dương gầm thét, "Thật sao? Ta thật là sợ a, à? ngươi tranh thủ thời gian gọi hắn tới thu thập ta a, à? tranh thủ thời gian gọi a, à? ta rất muốn nhìn hắn làm sao lột ta ra quất ta gân." Cách hiên hai vai hơi dựng ngược lên, cười lạnh liên tục. "Tốt đúng lúc này," thanh âm của một nam tử bỗng nhiên vang lên, ngữ khí băng lãnh, lại như là cuồn cuộn kinh lôi, chấn động màng nhĩ. "Đã ngươi nghĩ như vậy muốn ta tới cấp cho ngươi rút gân lột da, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt ai?" Cách Hiên giật nảy cả mình, chỉ cảm thấy thanh âm này quả thực liền ở bên tai mình vang vọng, thật giống như có người dán hắn nói chuyện. Lập tức không chút do dự, dưới chân độn quang cùng một chỗ, vội vã hướng một bên chớp nhoáng mà đi, đồng thời nhìn chung quanh, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Thực tế thanh âm này với hắn mà nói, quá quen thuộc, cứ việc sự tình qua đi rất nhiều năm, hắn lại một mực khắc sâu tại đáy lòng, lại cũng khó có thể lau đi. Chính là Tiêu Phàm thanh âm. Là ai tại giả thần giả quỷ, cút ngay cho ta ra. Áo bào đen thiếu niên giận dữ, nghiêm nghị quát, quay đầu bốn phía liếc nhìn, thần niệm chi lực đồng thời hướng bốn phương tám hướng phủ tới. Bóng người lóe lên, tiêu phàm ra bây giờ cách hiên trước mặt, lạnh lùng tiếp cận hắn. Tiêu phàm, không tốt, có yêu thú, cách hiên giống như là gặp quỷ như kêu to lên, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, hắn sợ không phải tiêu phàm mà là cùng tiêu phàm cùng nhau kia hai đầu hóa hình kỳ yêu thú. Trải qua ma thú công thành về sau, cách hiên càng là đối với tất cả thú tộc đều sợ muốn chết. Tiêu phàm vừa xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn phảng phất liền đã thấy không biết tránh ở nơi nào cường đại yêu thú. Tiêu phàm cười lạnh một tiếng, một trường đánh ra. Trong lúc bối rối, cách hiên liền muốn ngăn cản, lại chỉ cảm thấy quanh thân không khí siết chặt, nháy mắt cứng như kim thiết, đồng thời một cỗ nặng nề như núi áp lực thật lớn vào đầu chân áp mà xuống, như là cả ngọn núi đặt ở hai vai của hắn phía trên. Trong nháy mắt, toàn thân xương cốt vang lên kèn kẹt, phảng phất liền muốn bị ép tới phấn thân toái cốt. Đã nhiều năm như vậy, cách hiên vẫn như cũ dừng lại tại kim đan hậu kỳ cảnh giới, mặc dù công lực so mấy chục năm trước càng thêm thâm hậu, nhưng thủy chung khó mà vượt qua cái kia đạo hồng câu, đặt chân nguyên anh kỳ. Tiêu phàm một trường này áp xuống tới, chỉ là kim đan hậu kỳ tu sĩ, như thế nào ngăn cản được. Dù là cách hiên lòng tràn đầy không tình nguyện, kiệt lực dẫy dụa, cũng vẫn là hai đầu gối mềm nhún, quỳ xuống, cứ như vậy quỳ gối tiêu phàm trước mặt, toàn thân khớp nối như là hạt đậu nổ lốp bốp vang lên không ngừng, đầu đầy mồ hôi như mưa, sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, dốc hết toàn lực muốn đứng lên, hai đầu gối lại gắt gao quỳ ở nơi đó, một không thể động đậy được. Kinh hoàng chi dư, cách hiên lúc này mới chú ý tới, trước mắt tiêu phàm, sớm đã không là năm đó kim đan kỳ tu sĩ. Trên thân khí tức đáng sợ đến cực điểm, hách nhưng đã là nguyên anh kỳ cao thủ, mà lại, tựa hồ khí tức so sánh với thời kỳ toàn thịnh ninh khinh ngữ còn cường đại hơn mấy phân. Chẳng lẽ ngắn ngủi mấy chục năm, tiểu tử này vậy mà liền đạp tiến vào nguyên anh trung kỳ cảnh giới nhưng cái này sao có thể tha mạng trong lúc này tự nhiên không phải nghiên cứu tiêu phàm tiến dai con đường thời cơ tốt một phát giác được tiêu phàm khủng bố cảnh giới cách hiên trong lòng chỉ có kia một điểm vẻ may mắn cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi há miệng liền kêu lên tiêu tiền bối tha mạng tha mạng a à. lúc này tiêu phàm muốn lấy tính mệnh của hắn quả thực dễ như trở bàn tay dù coi như hắc ma vương ở đây cũng cứu hắn không được tiêu phàm cũng có thể trước kết liễu hắn lại nói tiêu phàm Trần Dương lại ngơ ngác nhìn qua hắn, trong lúc nhất thời, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Tiêu phàm gật gật đầu, tay trái ống tay áo lắc một cái, liền đem Trần Dương kéo đến bên cạnh mình. Lớn mật, còn không buông ra nàng, áo bào đen thiếu niên một tiếng quát trói tai, tay trái vừa nhấc, một cây đen như mực dài súng nổi lên, hai tay nắm ở bãi xuống, lập tức mười mấy đầu dài ước chừng hơn một trượng màu đen dài súng trong hư không xuất hiện. Mũi thương lóng lánh điểm điểm hàn mang, ẩn ẩn mang theo một cỗ nói không nên lời tà khí. Giết, áo bào đen trong tay thiếu niên dài súng hướng phía trước một chỉ. Lập tức tiếng xé gió đại tác, kia mười mấy đầu dài súng hướng Tiêu Phàm kích xạ mà tới. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, 24 chiếc vảy rồng giáp bắn ra, đảo mắt hóa thành 24 chuôi xanh mờ mờ đoạn kiếm nghênh đón tiếp lấy. Chỉ nghe một trận vụt vụt loạn hưởng, mười mấy đầu dài súng nháy mắt bị sắc bén vảy rồng kiếm cắt thành mấy chục đoạn. Một cỗ khó ngửi mùi tanh bỗng nhiên bộc phát, bị cắt thành mấy chục đoạn màu đen dài súng hóa thành một cỗ hắc khí, hướng tiêu phàm bọn người càn quét mà đi. Không, là hoàng tuyền sát khí, người khác coi như bỏ qua, quỷ ở nơi đó hô to tha mạng cách hiên sớm đã dọa đến mặt như màu đất, kêu to lên, như là gặp ma. Cái này hoàng tuyền sát khí cuốn tới, thế nhưng là không khác biệt công kích, chỉ cần bị khí độc này cuốn vào trong đó, bất kể là ai, đều sẽ mất mạng, áo bảo đen thiếu niên rất rõ ràng không có đem sinh tử của bọn hắn để ở trong lòng kia mấy tên phụ trách hấp giải Trần Dương Thiên Thai Tông phản đồ, càng là quá sợ hãi, co cẳng liền chạy. Trước hết nhất bị hoàng tuyển sát khí ô nhiễm 24 chuôi vẩy rồng ngắn kiếm nhất trận réo vang, lập tức hóa thành từng mảnh từng mảnh nắm đấm lớn lớp phải màu xanh, nhao nhao hướng tiêu phàm bay vụt mà quay về, lần phiến linh khí lớn mất, hiển nhưng đã bị thương không nhẹ. Tiêu phàm sầm mặt lại, tay trái một trường đánh ra, lập tức cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, uy thế kinh người đến cực điểm. Giao giạt vào tới hoàng tuyển sát khí, bị cái này cố cuồng phong một quyển, lập tức ngược lại quay trở lại, trong chốc lát liền trở lại áo bào đen thiếu niên trước người, kém chút đánh hắn trở tay không kịp. Áo bào đen thiếu niên kinh hãi, bận biểu tức run run dài súng, một hồi lâu mới đưa những này hoàng viền sát khí thu về, lại là luống cuống tay chân một phen. Tiêu phàm tay phải vừa nhấc đặt ở cách hiên trên thân áp lực thật lớn lập tức biến mất không thấy gì nữa, oa một tiếng, cách hiên há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, như vậy ngã xuống đất, liền đứng lên khí lực đều không có. Hư giữa không chung, mấy đạo tia chớp màu bạc nổi lên, tiếng sét đánh bên trong, kia mấy tên đào tẩu thiên thai tông phản đồ không chịu được dài tiếng kêu thảm thiết, khét lẹt khí tức truyền đến, lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, sớm đã từng cái nhào đổ xuống, toàn thân cháy đen, bị lôi cái kinh ngạc. Tiêu phàm, là người A, à. Trần Dương lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cầm thật chặt bàn tay của hắn, thấp giọng hỏi, vẫn có chút không dám tin. Nguyên vốn cho là mình lúc này thật khó thoát độc thủ, tiêu phàm chợt phi tướng quân từ trên trời giáng xuống, không khỏi cũng quá thần kỳ. Là ta, đừng sợ, Tiêu Phàm đưa tay vuốt vuốt nàng mây đen mái tóc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi là ai? Áo bào đen thiếu niên vừa rồi kém chút trước mặt mọi người xấu mặt, trong lòng giận tím mặt, mặc dù hắn cũng nhìn ra được, Tiêu Phàm cảnh giới còn cao hơn hắn, nhưng đây là đang ma diễm thành, hắc ma giáo tổng đàn sở tại địa, toàn bộ nhạc Tây Quốc bát đại ma tông tinh nhuệ đều tập trung ở đây, dù coi như đến chính là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thì tính sao? Chẳng lẽ còn có thể lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ nhạc Tây Quốc tu chân giới? tiêu phàm tiêu phàm xoay người nhìn qua hắn từ tốn nói thân tình trên mặt sớm đã khôi phục trước kia bình tĩnh tựa hồ trước mắt đây hết thảy đều không thế nào đặt ở trong lòng của hắn tiêu phàm ngươi chính là nhiều năm trước vu linh cốc kia tên phản đồ áo bào đen thiếu niên không khỏi hơi kinh ngạc nhiều năm trước lần kia đánh cược phát sinh tình hình cho tới nay còn rõ mồn một trước mắt lệ thú hoa nguyên đánh cược cử, cử hành nhiều lần như vậy duy chỉ có kia một lần có dự thi tu sĩ kim đan đào tẩu còn hại chết một tên nguyên anh tu sĩ Áo bào đen thiếu niên làm năm đó kinh nghiệm bản thân người, đối này ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá trong truyền thuyết, tên kia đào tẩu tu sĩ Kim Đan, đã sớm bị lệ thú sơn mạch yêu thú thôn phệ, tại sao lại ở đây xông ra, còn như kỳ thích tiến dai đến nguyên anh trung kỳ, thậm chí còn cao hơn hắn một cảnh giới. Cần biết năm đó tiêu phàm, chính là tham gia đánh cược tu là thấp nhất người. Khi tuổi chưa qua chỉ là trong Kim Đan kỳ cảnh giới mà thôi. Dạng này tiến dai tốc độ, quả thực chưa từng nghe thấy cho nên áo bảo đen thiếu niên ngữ khí rất không nhất định, có lẽ chỉ là trùng tên, lại hoặc là căn bản chính là có người giả mạo. về phần tại sao có người giả mạo, trong lúc nhất thời, nơi nào nghĩ đến nhiều như vậy? Vu Linh Cốc phản đồ, các hạ lời này lộ ra mới mẻ, tiêu mỗ lúc nào gia nhập qua Vu Linh Cốc a? nếu như nói như vậy, năm đó ân lão quái chết trong tay ta, ta chẳng phải là cùng gia hỏa này đồng dạng khi sư diệt tổ? nói. Tiêu Phàm ánh mắt tại mềm thành một bãi bùn cách hiên trên thân nhẹ nhàng đảo qua. Nói như vậy, người thật là năm đó cái kia tham gia đánh cược tiểu tu sĩ Kim Đan rồi. Nghe nói chúng ta hắc ma giáo hắc bạch song sát, cũng là chết tại trong tay của ngươi, có phải là thật hay không? Áo bào đen thiếu niên ngữ khí càng thêm âm lãnh, đúng tiêu phàm cổ tay khẽ đảo, một cây tàn tạ không chịu nổi màu đen cờ xí nổi lên, mang theo một cỗ khó ngửi mùi tanh. Cùng vừa rồi áo bào đen thiếu niên tế ra hoàng tuyển sát khí đồng tông đồng nguyên, chính là hắc ma giáo bảo vật trấn giáo hắc ma cờ năm đó hắc ma vương ban cho hắc bạch song sát dùng phòng thân hào tiểu tử quả nhiên là ngươi áo bào đen thiếu niên hai mắt khẽ híp một cái sát khí bốn phía giết chúng ta hắc ma giáo đệ tử còn dám trở lại ma diễm thành tới còn dám ở ngay trước mặt ta khoe khoang lá gan thật không tiểu năm đó hắc bạch song sát thế nhưng là danh sưng tu sĩ kim đan thứ nhất cũng là hắc ma giáo có hy vọng nhất ngưng kết nguyên anh hai tên đệ tử hắc ma vương cái này mới không tiếc vốn gốc, đem bảo vật chấn giáo cùng mình thành danh binh khí đều giao cho cái này hai tên đệ tử, hy vọng bọn họ tại lệ thú hoang nguyên có thể thắng lợi trở về, thuận lợi tiến dai. Nếu thật là như thế, hiện tại hắc ma giáo liền có sáu tên nguyên anh tu sĩ, thực lực nâng cao một bước, tất cả nhạc Tây Quốc những tông môn khác đều chỉ có thể phủ phục tại quái vật khổng lồ này dưới chân, ngưỡng vọng. Ai ngờ hắc bạch song sát lại một đi không trở lại, như vậy chết tại lệ thú hoang nguyên đến cùng là chết tại lệ thú hoa nguyên yêu thú miệng, hay là chết tại dự thi tu sĩ thủ hạ, cho tới nay hay là một bí mật. Hiện tại, bí ẩn này ngọn nguồn rốt cục giải khai. Năm đó diệt sát hắc bạch song sát chân hung, đang ở trước mắt. Ngênh ngang trở lại ma diễm thành, đồng thời còn chuẩn bị ở ngay trước mặt hắn, đem đen sư huynh chỉ tên muốn kim linh thể nữ tu mang đi. Ngang ngược càn rỡ, chớ đây là rất, tiêu phàm quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, các hạ là dự định ngăn cản tiêu mỗ sao. Trần Dương là tiêu mỗ bạn lữ, ai dám có ý đồ với nàng, chính là cùng tiêu mỗ là địch. Các hạ cần phải hiểu rõ, lời nói này phải, trực tiếp đem áo bảo đen thiếu niên như không có gì. Khẩu khí thật lớn, các hạ hẳn là cho là có dưới mắt tu vi, liền có thể tại ma diễm thành hoành hành bá đạo, tới lui tự nhiên. Kia còn kém xa lắm đâu, cho dù ngươi là hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không dám lớn lối như vậy. Nói, áo bảo đen thiếu niên tay trái một dương, một vệt ánh sáng lập lòe phù lục phóng lên tận trời liền muốn vỡ ra người sáng suốt xem xét liền biết đây là truyền âm phù đừng nhìn áo bảo đen thiếu niên miệng thảo luận phải kiên cường lại không chút do dự liền phóng ra truyền âm phù hiển nhiên hắn trong lòng mình rất rõ ràng thật muốn lưu lại một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ bằng hắn sức một mình là tuyệt đối không đủ mặc kệ hắn ở sâu trong nội tâm có phải là hoài nghi tiêu phản tiến giai tốc độ nhưng trung kỳ tu sĩ chính là trung kỳ tu sĩ điểm này tuyệt sẽ không giả. Tiêu phàm một trường áp đảo cách hiên, trong nháy mắt diệt sát mấy tên thiên thai tông phản đồ, nhưng đều không phải giả. Tiêu phàm tay trái vừa nhấc một đạo ngân hồ bắn ra, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng tấm kia trói phù lục, phù lục gào thét một tiếng, ngay tại điện quang bên trong biến thành hư ảo, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhàn nhạt tiếp cận áo bảo đen thiếu niên. Muốn biết đại hào môn nhiều đặc sắc hơn động thái sao? Hiện tại liền mở ra WeChat, điểm kích phải phía trên cộng hào, lựa chọn tăng thêm trong bằng hữu tăng thêm công chúng hào, lục soát xuống Gideon men Hoang, chú ý công chúng hào, lại không còn bỏ lỡ mỗi lần đổi mới. Nam trưởng lão, người này thế nhưng là chúng ta nhạc Tây Quốc công địch, đạo hữu sẽ không ở cái này quan trọng trước mắt phạm hồ đồ A. Áo bào đen thiếu niên mắt gặp tình hình không đúng, hai mắt gắt gao tiếp cận tiêu phàm, miệng bên trong lại đối nam trưởng lão nói. Nam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm tình bất định. Lúc này, thật đúng là rất khó lựa chọn. Tiêu Phàm nhấc tay một dương, nhị ý lôi quang tháp bắn ra, ở giữa không trung hóa thành lớn gần trượng nhỏ, lè lè lưới điện chút xuống, đem Trần Dương bao phủ trong đó, xoay tay phải lại, đã cầm một thanh xanh mờ mờ trường kiếm, chính là từ 12 phiến ly dao bản mệnh vẩy rồng huyễn hóa mà thành. Áo bào đen thiếu niên sắc mặt tái xanh, song tay run một cái, trong tay dài súng thẳng, chỉ hướng Tiêu Phàm. Truyền âm phù không phát ra được đi, nam trưởng lão lại do dự, xem ra chỉ có trước ngạnh giang một trận nơi này dù sao cũng là tại ma diễm thành bên trong động tính một khi làm lớn chuyện khẳng định sẽ có cái khác đồng đạo lần lượt chạy tới chỉ cần mình có thể đứng vững một lát quang cảnh không sợ họ tiêu này tiểu tử bản sự thông thiên cũng cho hắn có đến mà không có về xem kiếm bóng người lóe lên tiêu phàm liền ở tại chỗ mất đi bóng dáng sau một khắc áo bảo đen trước mặt thiếu niên không khí một trận vặn vẹo tiêu phàm hiện thân mà ra trong tay xanh mờ mờ trường kiếm hướng về áo bảo đen thiếu niên tật bổ xuống đến hay lắm, áo bào đen thiếu niên thấy thế giận dữ, ưỡn một cái dài súng liền nghinh kích đi lên. Họ tiêu này vậy mà như thế khinh thường, cứ như vậy ngạnh sinh sinh chặt đi qua, không thích hợp bất luận cái gì pháp thuật. Chẳng lẽ hắn coi là không muốn phí chút sức lực liền có thể đem mình cầm xuống không thành. Xoạt một tiếng vang nhỏ, áo bào đen thiếu niên đang muốn thả ra khổ tu nhiều năm hoàng tuyển sát khí, khoảng cách gần như thế, nhìn họ tiêu này tiểu tử như thế nào né tránh. Lại chỉ thấy chuôi này xanh mờ mờ trường kiếm bỗng nhiên vỡ vụn, trong khoảnh khắc hóa thành mười mấy phiến mảnh vỡ tứ tán bay vụt chuyện gì xảy ra đường đường một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ sử dụng binh khí dạng này yếu đuối đụng một cái liền nát bất quá lập tức áo bảo đen thiếu niên liền biết mình sai mười mấy phiến xanh mờ mờ mảnh vỡ đảo mắt liền biến thành mười mấy chuôi màu xanh lợi kiếm Hương áo bảo đen thiếu niên tật chảm mà đi theo luyện hóa thời gian càng dài những này bản mệnh vảy rồng cùng tiêu phàm thần niệm chi lực liên hệ cũng càng chặt chẽ khoảnh khắc liền bố thành một cái vi hình kiếm trận. Đem áo bảo đen thiếu niên bao phủ trong đó, cùng áo bảo đen thiếu niên vừa rồi dài súng huyễn hóa thành hoàng tuyển sát khí có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá, áo bảo đen thiếu niên dài súng huyễn hóa thành hoàng tuyển sát khí, cách tiêu phàm rất xa, tiêu phàm có thể thông dòng ứng đối. Cái này 12 chuôi bản mệnh vẩy rồng kiếm tạo thành vi hình kiếm trận, nháy mắt liền đã cách áo bảo đen thiếu niên gần trong gang tấc. Áo bào đen thiếu niên quá sợ hãi, lúc này, vô luận như thế nào né tránh đều đã không kịp không khỏi tình thế cấp bách liều mạng há miệng phun ra một kiện đen như mực ngọc bài trạng bảo vật nháy mắt quang hoa đại phóng từ đó lộ ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm vậy mà trong nháy mắt này dự định tự bạo bảo vật đến tránh thoát kiếm trận cắt nguy hiểm đúng lúc này áo bảo đen thiếu niên chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt chân nguyên pháp lực bỗng nhiên bị một mực cầm cố lại nửa điểm đều không phát huy ra được thậm chí liền thân tử đều không thể động đậy nửa phân một đạo gần như trong suốt dây thừng, đem hắn toàn thân trên dưới một mực trói lại, rốt cuộc dẫy rụa không được. Khối kia đen như mực ngọc bài, không có hắn chân nguyên pháp lực thôi động. Đen ánh sáng yếu ớt hoa dần dần thu liếm, trở nên 10 điểm ảm đạm. Tiêu phàm vùng ống tay áo lên, đem ngọc bài nắm trong tay, ngay sau đó, có ngón tay bắn liền, ngân quang lóng lánh bên trong, mười mấy mai tinh xảo liễu diệp phi đao, cắm vào áo bảo đen thiếu niên toàn thân trên dưới mười mấy nơi yếu huyệt bên trong. Áo bảo đen thiếu niên vừa mới ngưng tụ một điểm chân nguyên, lập tức tuôn trào, rốt cuộc ngưng tụ không đến cùng một chỗ. Mười mấy nơi yếu huyệt bị chế, dù là áo bảo đen thiếu niên bản lĩnh thông thiên, cũng nửa phân đều dãy ruộng không độc, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó, hướng về tiêu phàm trợn mắt nhìn. Tiêu phàm nâng tay khẽ vẫy, 12 chuôi vảy rồng kiếm bay trở về, trong chấp nhoáng, tù long tác cũng không thấy bóng dáng. Cái này mấy lần giao thủ động tác mau lẹ, nhanh làm cho người khác hoa mắt, bao quát nam trưởng lão ở bên trong, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, áo bào đen thiếu niên liền đã bị tiêu phàm chế phục. Đường đường hắc ma giáo trưởng lão, Nguyên Anh sơ kỳ trạng thái đỉnh phong, gần với hắc ma vương cao thủ, cùng tiêu phàm giao thủ vừa đối mặt, liền thất bại thảm hại, ngay cả nửa phân giấy ruộng chỗ trống đều không có. Cái này ảo thuật trở nên, quả thực thần kỳ vô so. Ngay từ đầu, nam trưởng lão thậm chí còn đang hoài nghi tiêu phàm cảnh giới, nhắc tới A ngắn ngủi 40 năm, tiêu phàm từ kim đan hậu kỳ tiến dai đến nguyên anh sơ kỳ, còn nói còn nghe được, nhưng thế mà lập tức đến nguyên anh trung kỳ, lại thật là khiến người khó có thể tin, không thể không hoài nghi tiêu phàm là dùng bảo vật gì tận lực chế tạo ra giả tưởng, muốn dựa vào cái này chấn nhiếp mọi người tại chỗ. Ai ngờ lầm to, tiêu phàm chân thực sức chiến đấu, chỉ có so với bọn hắn dự liệu càng mạnh, mà lại mạnh quá nhiều. Nếu như không phải tiêu phàm hạ thủ lưu tình, áo bào đen thiếu niên giờ phút này đã trở thành một bộ tử thi về phần bản thân bị trọng thương nam trưởng lão càng là không chịu nổi dù coi như hắn nguyện ý cùng áo bảo đen thiếu niên liên thủ cũng bất quá là để nơi đây nhiều một cỗ thi thể thôi cha trưởng lão làm phiền đưa chúng ta ra khỏi thành đi tiêu phàm không để ý tới những người khác kinh ngạc nhấc tay thu hồi như ý lôi quang tháp nhàn nhạt đối áo bảo đen thiếu niên nói nam trưởng lão lúc này mới chợt hiểu vì cái gì tiêu phàm sẽ lưu lại áo bảo đen thiếu niên một cái mạng người này là hắc ma giáo đại trưởng lão tại hắc ma giáo địa vị tôn sùng gần với giáo chủ hắc ma vương là chân chính dưới một người trên vạn người từ hắn tự mình hộ tống ma diễm thành không người dám tại ngăn cản tiêu phàm thực tế là người rất được chất tiêu phàm cố nhiên tràn đầy tự tin dù sao cũng là tại hắc ma giáo hang ổ bát đại ma tông cao thủ đều hội tụ nơi đây làm việc cẩn thận chút tuyệt sẽ không sai tiêu đạo hiếu nam trưởng lão dưới sự kinh hãi gấp vội kêu lên tiêu phàm lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái Nam trưởng lão lập tức cổ co rụt lại, đến miệng lời nói đều nuốt trở vào, không dám nhìn thẳng. Nhìn qua, Tiêu Phàm đối với hắn cũng không có cái gì hương hỏa chi tình. Lúc đầu cũng thế, năm đó đã từng bị buộc lấy đi tham gia lệ thú hoang nguyên đánh cược, đối nhạc Tây quốc ma đạo tông môn, Tiêu Phàm có thể có hảo cảm gì? Mình như dám ngăn trở hắn, chỉ sợ hắn lập tức liền sẽ trở mặt. Áo bào đen thiếu niên còn có trở thành con tin giá trị, mình thế nhưng là ngay cả điểm này giá trị đều không có. Có mấy lời hay là không nên nói lung tung tốt. Tiêu Phàm, Trần Dương mở miệng, hai chân dính ở nơi đó, sắc mặt có chút trần chờ. Tiêu Phàm trên mặt liền lộ ra trưng cầu thần sắc, chúng ta cứ như vậy đi, vạn nhất hắc ma giáo tới cửa hỏi tội, làm sao bây giờ? Sư phụ nàng còn đang bế quan, trọng thương chưa lành, Trần Dương thấp giọng, nhẹ nhàng nói, Tiêu Phàm song mi có chút nhau Trần Dương cắn môi một cái, thấp giọng nói, người không biết, sư phụ đối với ta rất tốt, từ thiên thai thành lúc rút lui, sư phụ chính là vì bảo hộ ta mới bị thương, không phải. Ta sớm đã bị ma thú ăn, nghe được, Ninh khinh Ngữ đối Trần Dương xác thực rất tốt, hạ quyết tâm muốn để nàng làm y bát của mình truyền nhân. Tố tố, người có thể nói như vậy, sư phụ rất vui mừng. Đúng lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm vang lên, mang theo mấy phân suy yếu, nghe xong liền biết người nói chuyện trọng thương chưa lành. Sư phụ, Trần Dương lập tức vừa mừng vừa sợ, kêu lên, chỉ thấy cách đó không xa, một bóng người từ chỗ tối đi tới, búi tóc cao ngất, cung trang hoa lệ, chính là thiên thai tông tông chủ ninh khinh ngữ. Cứ việc sắc mặt tái nhợt, trung khí không đủ, vị này nhưng Thủy Trung đang cố gắng duy trì một phái chi tôn uy nghiêm. Sư phụ, thương thế của người còn chưa tốt, làm sao liền ra rồi, Trần Dương gấp vội vàng đi tới, đỡ lấy ninh khinh ngữ cánh tay. Vội vã nói, mặt mũi tràn đầy chân tình bộc lộ. Ninh khinh ngữ thở dốc một hơi, yêu thương đập vỗ tay của nàng, thấp giọng nói, nhà đầu ngốc. Phát sinh chuyện lớn như vậy, sư phụ còn có thể ngồi được vững sao. Lập tức ánh mắt một vòng, rơi vào tiêu phàm trên mặt. Tiêu phàm khẽ không người, nói, ninh tông chủ. Nhạc Tây Quốc chín đại ma tông tại tiêu phàm trong suy nghĩ không có nửa phân hảo cảm, nhưng xem ở Trần Dương trên mặt mũi, đối ninh khinh ngữ hay là duy trì nhất định lễ phép. Mặc kệ như thế nào, người này là thật tâm đối Trần Dương tốt, tiêu phàm đối nàng tự nhiên lại có chỗ khác biệt. Tiêu đạo hiếu, nhiều năm không gặp, đạo hiếu tiến cảnh vậy mà như thế nhanh chóng, thật là khiến người kinh ngạc đối mặt cùng mình cùng giai tiêu phàm, Ninh Khinh Ngữ ngày xưa yêu Việt tất cả đều thu vào, khẽ vuốt cầm, rất khách khí nói. Tiêu phàm cười cười, nói, đều nhờ Ninh Tông chủ khích lệ, tiêu mố vận khí không tệ Ninh Khinh Ngữ nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng mềm liệt trên mặt đất cách hiên trên thân quét qua, trong hai con người hiện lên một vòng cực độ chán ghét cùng căm hận thần sắc, chậm rãi nói, tên nghịch đồ này, dám khi sư diệt tổ, nhiều cảm ơn đạo hữu vì ta thiên thai tông thanh lý môn hộ sư phụ, sư phụ tha mạng, ta là bị buộc thật ta là bị buộc sư phụ tha mạng a à. cách hiên không khỏi vong hồn đại mạo giấy rộ lấy đứng lên hướng ninh khinh ngữ cuống quýt dập đầu nước mắt giao lưu tiếng buồn bã không ngừng lúc trước quyết định đầu nhập hắc ma giáo cách hiên đã sớm đem hết thảy đều chuẩn bị tốt toàn bộ kế hoạch vạn vô nhất thất ai biết trên nửa đường giết ra một cái tiêu phàm đem hắn toàn bộ kế hoạch phá hư hầu như không còn hừ ninh khinh ngữ nga mi một dương cổ tay trắng nhẹ dơ lên một giải lụa kiếm quang từ ống tay áo ở giữa bắn ra, tại cách hiên cái cổ ở giữa khe quấn mà quay về, cách hiên tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng, đầu vô thanh vô tức lăn rơi xuống đất, cái cổ ở giữa máu đen sông lên lão cao, lập tức mùi máu tanh bốn phía tràn ngập, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Phù phù, không đầu thi thể trùng điệp ngã quỷ, tên này khi sư diệt tổ phản đồ, rốt cục một mệnh ô hô. Một kiếm chém giết cách hiên, ninh khinh ngữ nhìn cũng không nhìn kia không đầu tử thi một chút, chuyển mà nhìn phía Trần Dương, yêu thương sờ sờ mái tóc của nàng, nhẹ nói, tố tố, người cùng tiêu đạo hữu đi thôi. Các người nguyên bản là bạn lữ, nhiều năm như vậy, đi theo sư phụ bên người, người cũng chịu không ít khổ đầu. Chỉ tiếc, sư phụ không nhìn thấy người rực rỡ hào quang ngày đó. Sư phụ, ta không đi, ta không đi, ta nếu là đi, các ngươi làm sao bây giờ? Trần Dương liều mạng lắc đầu, nước mắt không dứt chảy xuôi mà hạ. Nhà đầu ngốc, đi liền đi, có cái gì làm sao bây giờ? chẳng lẽ hắc giáo chủ còn có thể đem chúng ta thiên thai tông đều giết rồi. Yên tâm, hắn sẽ không làm như vậy ninh khinh ngữ mỉm cười an ủi, lại nói, chỉ cần ngươi cùng tiêu đạo hữu an toàn, chúng ta liền càng an toàn. Nói, liếc cách đó không xa tiêu phàm một chút, ninh khinh ngữ không hổ là một phái chi tôn, từ đầu đến cuối, đầu não đều phi thường thanh tình. Có tiêu phàm dạng này một vị cùng hắc ma vương cùng giai nguyên anh trung kỳ tu sĩ bên ngoài, hắc ma vương sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám coi là thật đối thiên thai tông như thế nào dù sao tiêu phàm vẫn chưa thương tới áo bảo đen thiếu niên tính mệnh hắc hắc ninh đạo hữu đối vị này tiêu đạo hữu thật đúng là đầy cõi lòng lòng tin a à, ngược lại để đen nào đó có phần cảm thấy hứng thú đúng vào lúc này giữa không trung vang lên một cái oanh thanh âm ùm ùm tất cả mọi người sắc mặt lập tức biến muốn biết đại hào môn nhiều đặc sắc hơn động thái sao hiện tại liền mở ra wechat điểm kích phải phía trên cộng hào lựa chọn tăng thêm trong bằng hữu tăng thêm công chúng hào, lục soát số Gideon Chumen ngoan chú ý công chúng hào, lại không còn bỏ lỡ mỗi lần đổi mới. Hắc Ma Vương, ngay cả Ninh Khinh Ngữ trên mặt đều biến sắc, đến xa không chỉ Hắc Ma Vương một người, chỉ thấy giữa không trung, hắc vụ cuồn cuộn, khoảnh khắc liền đến viện tử trên không, hắc vụ dần dần tán đi, lộ ra mấy người thân hình tới. Đi đầu một người, mũi sư miệng rộng, mắt như đồng linh, mái tóc màu đen tự nhiên quan xoắn thành kỳ lạ hình dạng, ước chừng 50 tuổi trên dưới, thần thái cực kỳ uy mãnh, tựa như một đầu thời kỳ thượng cổ hồng hoang mãnh thú, thời khắc chuẩn bị nhắm người mà phệ, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Người này chính là nhạc Tây quốc đệ nhất cao thủ, Hắc Ma dạy một chút chủ Hắc Ma Vương. Năm đó ở lệ thú Hoang Nguyên đánh cực nghi lễ bế mạc bên trên, Tiêu Phàm đã từng xa xa gặp qua hắn, mấy chục năm không gặp, Hắc Ma Vương khí tức so sánh với lúc trước càng thêm cường đại, ẩn ẩn đã đạt đến tại Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới đại thành. Tiêu phàm chỗ thấy qua đại bộ phận phân nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cùng người này tương đối, đều có vẻ không bằng. Nhất là nhiều năm qua thân cư kim tự tháp đỉnh kia cố uy nghiêm, càng là làm người ngạt thở. Ngay cả đứng ở bên cạnh hắn mấy vị khác nguyên anh cao thủ, đều lộ ra ảm đạm phai mờ, thậm chí là có cũng được mà không có cũng không sao, hoàn toàn dẫn không dậy nổi người bên ngoài chú ý. Tiêu phàm tự nhiên là một ngoại lệ, ánh mắt của hắn chỉ ở hắc ma vương trên thân quét qua, liền lập tức chuyển qua mấy người khác trên thân. Liên tiếp Hắc Ma Vương bên người đứng thẳng, là một vị hơn 40 tuổi trung niên phụ nhân, cùng ninh khinh ngữ đồng giảng, người mặc cung trang, thần thái thanh lãnh, nửa phân nghiêm túc thận trọng. Người này cũng là tiêu phàm người quen biết của Vu Linh Cốc Cốc chủ Thái họ nữ tu, bị diệt sát ân lão quái sư tỷ. Theo tiêu phàm biết, Thái Cốc chủ bây giờ đã trở thành Hắc Ma Vương song tu bạn lữ, mà toàn bộ Vu Linh Cốc cũng đã cùng Hắc Ma giáo sát nhập, trở thành nhạc Tây Quốc một nhà độc đại siêu cấp đại tông, hiệu lệnh quần hùng, không ai dám bất tuân qua mấy thập niên hắc ma vương khí tức càng thêm cường đại thái cốc chủ khí tức lại tựa hồ như vẫn như cũ dừng lại tại ban đầu tiêu chuẩn cũng không có cái gì tiến bộ rõ ràng con đường tu chân vốn là cực kỳ gian nan mỗi một bậc thang đều là một đạo lạch trời cuối cùng cả đời cũng khó có thể vượt qua nhạc tây quốc qua nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối chỉ có hắc ma vương cùng ninh khinh ngữ dạng này hai vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ liền có thể thấy tu chân chi đạo tiến giai chi nạn tiêu phàm dạng này thiên tài tu luyện có thể nói 10.000 năm khó gặp, mà lại vận khí cũng tốt đến nghịch thiên, lúc này mới có thể một nhanh chóng đến đâu tiến dai. Hắc ma giáo cùng vu linh cốc sát nhập, hắc ma vương cùng thái cốc chủ song tu, nhưng lại không biết lại có cái gì công pháp mới sáng tạo ra tới. Nghĩ đến khẳng định là đầy cõi lòng tà khí, thái cốc chủ đứng tại hắc ma vương bên trái, có khác một tên thân mặc hắc bào, bên Hồng quấn lấy tử sắc băng gấm nam tử trung niên đứng tại hắc ma vương phía bên phải, cũng có nguyên anh sơ kỳ tu vi, cùng hắc ma vương cùng bị chế trụ áo bảo đen thiếu niên cha trưởng lão đồng dạng. Lộ ra đồng dạng khí tức, cái này người đàn ông tuổi trung niên, tiêu phàm đồng dạng đang đánh cuộc thi đấu trước đó gặp qua, biết hắn là hắc ma giáo một vị khác nguyên anh kỳ trưởng lão, họ đỗ. Trừ ba vị này, còn có một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đứng tại đỗ trưởng lão bên người, lại là một tên năm 60 tuổi lão niên nam tử. Tướng mạo bình thường, không có bất kỳ cái gì xuất chúng chỗ, chi nhãn giác có một viên màu đen lớn nốt ruồi, khiến dung mạo của hắn càng thêm khó coi hết lần này tới lần khác vị này khí tức so sánh với đỗ trưởng lão còn phải mạnh hơn một chút còn là người quen tiêu phàm đang đánh cược thi đấu trước khi bắt đầu cũng đã gặp hắn đây là một cái khác xếp hạng dựa vào sau ma tông thủ lĩnh tựa hồ là họ quan cùng hắc ma giáo quan hệ cực kỳ mật thiết tính được là hắc ma giáo phụ thuộc lần này đi theo tại hắc ma vương sau lưng cũng đủ để chứng minh lẫn nhau quan hệ trong đó xác thực có phần không bình thường bỗng nhiên ở giữa bốn tên nguyên anh cao thủ hiện thân mà ra, một cỗ cường đại đến cực điểm áp lực, rào rạt mà hạ. Ninh Tông Chủ, cái này chính là của ngươi không đúng rồi. Hắc Ma Vương đè lại độn quang, lơ lửng tại giữa không trung, như chuông đồng mắt to hướng xuống liếc nhìn mà đến, từ tốn nói, ngữ khí mang theo mấy phân không vui. Lúc trước các ngươi đi tới Ma Diễm Thành, thế nhưng là chính miệng hướng bản tỏa hứa hẹn, sẽ tuân theo ta Hắc Ma giáo hiệu lệnh, nhất trí đối ngoại. Bây giờ lại cấu kết ngoại nhân, làm tổn thương ta hắc ma giáo trưởng lão là đạo lý gì ninh khinh ngữ cười lạnh một tiếng nói hắc giáo chủ trong lòng ngươi đến cùng có chủ ý gì chính ngươi nắm chắc vì luyện chế kia ngũ hành ma ngẫu ngay cả ta ninh khinh ngữ đệ tử đều không buông tha phải chăng quá có chút tàn nhẫn quá không sai chúng ta ban đầu là có minh ước nhất trí đối ngoại đối phó nhưng là ma thú tuyệt không phải phía sau hướng mình dưới người đao thừa dịp ta bế quan chữa thương khi dễ ta môn nhân đệ tử xin hỏi hắc giáo chủ, cái này lại là đạo lý gì? Ninh khinh ngữ mặc dù không thích lắm nói chuyện, nhưng lại không có nghĩa là nàng bất thiện ngôn từ. Thân là một phái chi tôn, tuyệt không phải dễ lắc lư. Hắc ma vương không vui nói, cái gì ngũ hành ma ngẫu? Ninh đạo hữu không muốn tin đồn, bản tọa gần đây biên luyện một cái ngũ hành đại trận, cần phải có ngũ hành linh căn người đến chủ trì trận pháp, vì cũng là đối phó ma thú. Trần sư điệt nếu là ta nhạc Tây Quốc tu sĩ, lẽ ra vì đối phó ma thú xuất lực, cái này có cái gì không nên. Tiêu phàm lạnh nhạt nói, hắc giáo chủ, mặc kệ là ngũ hành đại trận cũng tốt, ngũ hành ma ngẫu cũng được, Trần Dương là tiêu mỗ bạn lữ, phải chăng cần muốn hỏi một chút tiêu mỗ chủ ý. Hắc hắc, tiêu đạo hiếu, ngươi không mở miệng, ta cũng đang muốn hỏi ngươi. Hắc ma vương ánh mắt bén nhọn bỗng nhiên quét tới, gắt gao chăm chú vào tiêu phàm trên mặt. Đạo hiếu không phải ta nhạc Tây Quốc tu sĩ, nhiều năm trước kia, đã từng ngưu phản vu linh cốc, còn cấu kết lệ thú sơn mạch yêu thú, sát hại vu linh cốc ân đạo hiếu. Năm đó người đi liền đi, bây giờ lại trở về đến, công nhiên chế trụ ta hắc ma giáo trưởng lão. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, xin hỏi tiêu đạo hiếu, đem ma diễm thành xem như cái gì? Lại đem ta hắc ma giáo xem như cái gì? Đạo hiếu hôm nay không cho đen nào đó một cái công đạo, đừng bảo là trần sư điệt, liền xem như đạo hiếu bản nhân, muốn bình yên rời đi, chỉ sợ đều không thuận tiện như vậy. Lời nói này phải ngạo khí tựa hồ mảy may cũng không có đem tiêu phàm vị này cùng giai tu sĩ để vào mắt, hoàn toàn chắc chắn đối phó được tiêu phàm. Nhắc tới cũng không kỳ quái, Hắc Ma Vương nhiều năm trước đã tiến giai nguyên anh trung kỳ, lúc ấy tiêu phàm bất quá là chỉ là một tên trong kim đan kỳ tiểu tu sĩ, bị ân lão quái bắt tráng ninh, bị ép tham gia đánh cược, ăn bữa hôm lo bữa mai, để Hắc Ma Vương cầm con mắt nào nhìn hắn. Bây giờ bất quá qua mấy thập niên, tiêu phàm thế mà liền như kỳ tích tiến giai đến nguyên anh trung kỳ, cùng mình cùng một cảnh giới không nói đến trong lúc này có phải là có trá, dù coi như hết thảy đều là thật, tiêu phàm vận khí nghịch thiên, may mắn đến cảnh giới này, rất rõ ràng cũng là vừa vặn tiến dài không lâu, ngay cả cảnh giới đều còn không có hoàn toàn vững chắc. Nói đến khó nghe chút, Hắc Ma Vương giết qua nhân vật lợi hại, so tiêu phàm thấy qua cao thủ còn nhiều. Hắc Ma Vương như thế nào lại coi là thật đem tiêu phàm xem như là cùng giai tu sĩ đến đối đãi Cảnh giới có thể nghịch thiên đuổi đi lên, kiến thức, tâm cảnh, kinh nghiệm chiến đấu, thủ đoạn giết người cùng 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 các loại, lại không phải một sớm một chiều liền có thể siêu việt. Huống chi, đây là tại Ma Diễm Thành, tại Hắc Ma Giáo Tổng Đàn Sở Tại Địa, Hắc Ma Vương giúp đỡ đông đảo, người đông thế mạnh. Như là như thế này còn lưu không được tiêu phàm, quả thực chính là chuyện cười lớn. Tiêu phàm liền cười, tiếu dung rất nhạt, nhìn ra được, tràn đầy lãnh ý. Hắc giáo chủ, tiêu mẫu nguyên bản không có ý định náo ra động tính quá lớn, chỉ muốn mang đi tại hạ bạn nữ liền tốt ai biết lại đụng tới loại sự tình này, lại có thể có người muốn sẽ tại dưới bạn lữ luyện thành ma ngỗ, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đã hắc giáo chủ luôn mồm muốn tiêu mỗ cho cái bản giao, cái kia cũng đơn giản, tiêu mỗ liền cùng hắc giáo chủ quyết một trận thắng thua là sau ngữ khí thong dong chấn định, lại nghe được ninh khinh ngữ bọn người trợn mắt hốc mồm. Hắc ma vương còn chưa nói muốn đánh, vị này ngược lại là trước đòn khiêng bên trên. Lại không biết hắc giáo chủ có dám hay không cùng tiêu mỗ đơn đả độc đấu, phân cái thắng bại, hay là có ý định dựa đa số thắng, cùng nhau tiến lên. Hắc Ma Vương chưa trả lời, tiêu phàm lại đã nhàn nhạt hỏi. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh dị thường, vô luận là mặt đất hay là không chung, tất cả mọi người bình tức tĩnh khí, một chữ cũng không dám nói. Bỗng nhiên bên trong, Hắc Ma Vương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười ầm vang, xa xa truyền ra, chấn động khắp nơi. Hảo hảo, người trẻ tuổi, dũng khí đáng khen, qua nhiều năm như vậy, có can đảm nói như vậy người, nói thực ra, ta Hắc Ma Vương thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Chốc lát, Hắc Ma Vương mãnh rừng cười to, cao giọng nói. Đó là bởi vì ngươi trốn ở nhạc Tây Quốc quá lâu không đợi Hắc Ma Vương nói xong, tiêu phàm đã không khách khí chút nào đánh gãy hắn, nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi một mực trốn ở cái này vắng vẻ chi địa, xương vương xương bá, từ không ra ngoài, lại làm sao biết thiên hạ chi lớn, anh hùng xuất hiện lấp lấp. Nói như vậy, tiêu đạo hữu tự xưng là anh hùng rồi. Rất tốt, đen nào đó rất muốn lĩnh giáo người thủ đoạn, nhìn xem năm đó cái này chạy chối chết tiểu bối, đến cùng là như thế nào anh hùng cao minh. Thái cốc chủ lạnh lùng trên miệng nói, năm đó chỉ đổ thừa tâm địa ta quá mềm, không có một trưởng đánh chết rơi người tiểu bối này, ngược lại làm cho ngươi dò xét chỗ trống, hại chết ân sư đệ. Bằng không mà nói, lại nơi nào cho phép ngươi ở đây tự khoe. Nếu như ân lão quái không chết, phu linh cốc lại làm sao đến mức bị người chiếm đoạt, ngay cả mình đều thành hắc ma vương trên giường đồ chơi. Nói đến, Mọi người tại chỗ, đối tiêu phàm hận ý sâu nhất, hay là vị này vu linh cốc tiền nhiệm cốc chủ. Bây giờ ngươi đưa tới cửa, quả nhiên là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch sông tới. Coi như hắc giáo chủ không giết ngươi, thái mỗ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi tiêu phàm cười nhạt nói, đã như vậy, hai vị gì không cùng lúc đi lên. Cũng không cần phải vì dựa đa số thắng kiếm cớ, đánh một cái là đánh, đánh hai cái cũng là đánh, tiêu mẫu cũng không ngại hắc hắc, hậu sinh, ngươi rất trương cuồng đừng tưởng rằng có chút kỳ ngộ, liền khinh thường anh hùng thiên hạ. Thu thập người dạng này một cái hậu sinh vãn bối, còn cần dựa đa số thắng A. Đen nào đó một người là đủ, hắc ma vương cười lạnh, nhấn một cái độn quang, chậm rãi hạ xuống tới, đứng tại tiêu phàm đối diện, lạnh lùng tiếp cận hắn. Tiêu phàm dưới chân bất đinh bất bát, bình tĩnh đứng ngay tại chỗ, nhìn về phía hắc ma vương, không có chút nào động tác. Giữa không chung, thái cốc chủ, đỗ trưởng lão cùng nốt ruồi nam tử liếc nhau, trong chấp nhoáng hướng phương hướng khác nhau tránh đi, chiếm cứ quan trọng vị trí, ẩn ẩn hình thành một vòng vây, đem tiêu phàm vây ở trung ương. Mặc kệ tiêu phàm miệng thảo luận được bao nhiêu ngạo khí, bọn hắn đều kiên định không thay đổi mà tin tưởng, Hắc Ma Vương khẳng định là người thắng. Điểm này, đãi không thể nghi ngờ hỏi, tu chân giới thực lực, tuyệt không phải bằng vài câu tự khoe, liền có thể tùy tiện siêu việt. Phải xem hư thực, hai người mặt đối mặt đứng vững, Hắc Ma Vương toàn thân lộ ra khí thức càng thêm mạnh mẽ, một bên thiên thai tông đệ tử không chịu nổi dạng này áp lực cường đại nhào nhào lui về phía sau hộ thể linh quang cũng lấp lánh ninh khinh nữ cùng nam trưởng lão thân vì nguyên anh cao thủ tự nhiên không đến mức không chịu được như thế sắc mặt nhưng cũng không phải đẹp như thế dù sao hai người đều có thương tích trong người mà lại thương thế rất nặng trái lại tiêu phàm lại càng thêm yên tĩnh tại hắc ma vương cường lớn uy áp phía dưới phảng phất cả người đều biến thành trong suốt cơ hồ chỉ tồn tại một hình bóng cực không chân thực hậu sinh, che giấu khí tức khiếu môn rất không tệ, đáng tiếc, đơn thuần dựa vào che giấu khí tức, nhưng đánh không bại địch nhân hắc ma vương khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, chậm rãi nói. Cổ tay khẽ đảo, một thanh đen nhánh tỏa sáng rộng lưỡi đao đại khảm đao liền nắm trong tay, trên sống đao ba viên đồng điểm len keng lang rung động, ngược lại là cùng hắn uy mãnh đến cực điểm bên ngoài đồng hồ cực kỳ xứng đôi. Tiêu phàm khoát tay xanh mờ mờ vẩy rồng trường kiếm cũng cầm ở trong tay sư huynh cẩn thận để ý hắn thanh kiếm này có chút cổ quái. Bị tiêu phàm chế trụ không thể động đậy áo bảo đen thiếu niên nhịn không được kêu lên. Không biết nguyên nhân gì, cũng không có người xuất thủ vì hắn giải trừ cấm chế. Vô luận là thái cốc chủ, hay là đỗ trưởng lão cùng nốt ruồi tu sĩ, đều chỉ là lơ lửng ở giữa không trung chặt đứt tiêu phàm đường lui, đối áo bảo đen thiếu niên tình cảnh làm như không thấy. Có lẽ chỉ là vì để tránh cho hắn quá mức xấu hổ. Chỉ cần hắc ma vương thu thập cái này không biết trời cao đất rộng hậu sinh tiểu bối, đến lúc đó cho hắn giải khai cấm chế, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cũng không cần phải vội vội vàng vàng như thế quá khứ, tại ninh khinh ngữ bọn người trước mặt mất mặt xấu hổ. hắc ma vương nghe vậy cười lạnh, nói, ta hiểu được, tả hữu bất quá là chút đánh lén tiểu thủ đoạn. Công lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể nghĩ chút bằng môn tà đạo hắn cũng nhìn thấy sư đệ bị chế, nhưng cụ thể giao thủ quá trình lại không được biết. Nghĩ đến luôn luôn sư đệ quá mức khinh thường, tiêu phàm chơi lừa gạt, mới nhất thời thất thủ, lấy người này đạo nhi. Nếu không, dù coi như tiêu phàm bây giờ là nguyên anh trung kỳ cảnh giới, áo bảo đen thiếu niên qua cầu so tiêu phàm đi đường còn nhiều. Tiêu phàm lại có thể nào tùy tiện chế trụ hắn. Hậu sinh, ta hỏi ngươi một câu, hạo thiên tông lệnh treo giải thưởng bên trên cái kia tiêu phàm, phải ngươi hay không? hắc ma vương tiếp cận tiêu phàm, cũng không có vội vã động thủ, ngược lại nhiều hứng thú hỏi. Tiêu phàm cảm thấy kinh ngạc, thế nào, hạo thiên tông lệnh treo giải thưởng? Ngay cả nhà Tây Quốc đều biết rồi hắc hắc, dạng này giá trên trời lệnh treo giải thưởng, tổng là có người sẽ đưa đến nhạc Tây Quốc đến. Nói như vậy, lệnh treo giải thưởng bên trên cái kia tiêu phàm, vẫn thật là là ngươi. Ngược lại là hảo đảm phách, ngay cả hạo thiên tông đều dám đắc tội, quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính cực kỳ hắc ma vương nói, trùng điệp lắc đầu, tựa hồ đối với tiêu phàm loại hành vi này cực kỳ khinh thường. Hắc đạo bạn hẳn là còn tại làm lấy lĩnh thưởng mộng đẹp. Hắc ma vương cười ha ha một tiếng, nói, ngược lại là có ý nghĩ này, chỉ tiếc dưới mắt ma thú sắp công thành. Đen nào đó không có cái kia thời gian rỗi. Tốt như vậy, ta trước cầm xuống ngươi, cùng diệt sát những ma thú kia, lại đem ngươi đưa đến hạo thiên tông đi lĩnh thưởng. Cũng chưa chắc không thể cái chủ ý này rất không tệ, chỉ cần các hạ có cái này năng lực là được tiêu phàm nhẹ nhàng cười. Hắc ma vương ngậm miệng lại, ánh mắt dần dần âm lạnh xuống, phảng phất không khí chung quanh cũng tại một chút xíu trở nên lạnh, trong tay nghiêng nghiêng chỉ xuống đất ba điểm đại khảm đao, càng thêm đen phải tỏa sáng, một cỗ làm người sợ hãi khí tức từ đó thấu ra người quan chiến càng là bình thức tĩnh khí nhìn chăm chú vào giữa sân con mắt đều không nháy mắt một chút quen thuộc hắc ma vương người đều biết vị này nhạc tây quốc đệ nhất cao thủ đã nhiều năm chưa từng cùng người giao thủ qua nhưng không xuất thủ thì thôi vừa ra tay chính là lôi đình chi nộ tiêu phàm khí tức lại còn đang yếu đi một chút xíu yếu đi thậm chí ngay cả trong tay hắn chuôi này xanh mờ mờ trường kiếm đều phảng phất biến thành hư vô nếu như không phải hắn còn đứng ở nơi đó, đoàn người thanh thanh sở sở nhìn thấy, đơn tuần bằng thần niệm chi lực điều tra, thật đúng là sẽ cho là hắn đã tử biến mất tại chỗ. Ninh khinh nữ thái cốc chủ bọn người, đều âm thầm kinh hãi. Cao minh ẩn nấp chi thuật, bọn hắn gặp qua không ít, nhưng ở mấy nguyên anh tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới, vẫn như cũng có thể đem khí tức của mình cơ hồ hoàn toàn biến mất, vậy liền quá không đơn giản. Cao minh đến loại trình độ này ẩn nặc thuật, chỉ ít tại nhạc Tây Quốc là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Bỗng nhiên, hắc ma vương động, trong tay ba điểm đại khảm đao bỗng nhiên dương lên, hô một tiếng, hướng về phía trước tật bổ mà đi. Một đao này uy mãnh dị thường, vừa nhanh vừa độc, không có chút nào lưu thủ, tựa hồ cũng không có cái gì hoa văn. Nhưng dạng này đấu pháp, rõ ràng không phải thủ đoạn của tu sĩ, mà là phàm tục ở giữa vũ sư tranh đấu, dùng tại hai tên nguyên anh trung kỳ hảo thủ trên thân, giống như có chút không ổn. Một đạo đen nhánh tỏa sáng đao mang, dài đến mấy trượng, gào thét lên hướng tiêu phàm chém tới đối mặt cái này uy mãnh bá đạo một đao, tiêu phàm chỉ là nhẹ nhàng nhưng thân thể, đao mang liền sát bên thân thể của hắn chém qua, tan biến tại vô hình. Thật đúng là cái gì đều không có phát sinh, hắc ma vương đối này không chút nào để ý, ngay tại tiêu phàm né tránh đao mang nháy mắt, ba điểm đại đao vung lên, trở tay nằm ngang áp đặt ra ngoài. Lại là một đạo cao vài trượng đen nhánh đao mang, suy hướng tiêu phàm chặn ngang chém qua, đồng dạng vừa nhanh vừa độc, khí thế bức người. Lúc này, quan chiến ninh khinh nữ hai mắt có chút híp mắt một chút. Nàng liền đứng tại tiêu phàm sau lưng, chính đối hắc ma vương, vừa rồi thấy được rõ ràng, hai đao bổ ra nháy mắt, hắc ma vương chiếu sáng dạng rỡ hai mắt, thần quang thoảng qua ảm đạm một chút. Đủ thấy cái này nhìn như vụng về hai đao, kỳ thực tiêu hao hắc ma vương không ít chân nguyên pháp lực. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đen nhánh đao mang từ tiêu phàm bên hông hết thảy mà qua. Tiêu phàm tựa hồ nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, chợt lại khôi phục nguyên trang, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thậm chí ngay cả khóe miệng mỉm cười cũng không từng cải biến mảy may. Vừa rồi kia chặn ngang cắt qua đau mang, tựa hồ đối với hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Huyễn thuật, Hắc Ma Vương trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia giật mình thần sắc. Huyễn thuật tại tu chân giới chỉ có thể coi là tiểu đạo, mặc dù người tu luyện không ít, nhưng chân chính tinh thông người không nhiều, đa số tu sĩ chỉ là hơi có đọc lướt qua, có rất ít người xâm nhập nghiên cứu. Thứ này, cũng giảng cứu cái thiên phú, còn phải giảng hứng thú từ tiêu phàm lộ ra khí thức bên trong, Hắc Ma Vương có thể rất rõ ràng cảm ứng được, tiêu phàm tu luyện chính là cực kỳ đường hoàng chính đại chính đạo công pháp, từ trong mà bên ngoài, không mang mảy may tà khí. Dạng này chính đạo đại cao thủ, thế mà tại huyễn thuật trên việc tu luyện cũng đạt tới cao minh như thế cảnh giới, thực tế có chút ngoài dự liệu bên ngoài. Bất quá Hắc Ma Vương giật mình cũng là lóe lên liền biến mất, lập tức lại khôi phục lãnh khốc biểu lộ. Vù vù hai tiếng, ba điểm đại đao liên tiếp hai đao vung ra, Hai đạo trưởng đạt mấy trượng đen nhánh đao mang, trình thập tự giao nhau hướng Tiêu Phàm bổ tới. Tiêu Phàm hay là đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ bất quá lộ ra càng thêm không chân thực, phảng phất thật biến thành một đạo có cũng được mà không có cũng không sao, như ẩn như hiện cái bóng, đối hắc ma vương Việt đến càng hung ác công kích, hoàn toàn nhìn như không thấy. Xuy suy hai đạo đao mang giao nhau lấy cắt qua Tiêu Phàm thân thể, vẫn không có nhìn thấy máu tươi văng khắp nơi, chỉ là gợn nước ba động, không khí vặn vẹo qua đi, Tiêu Phàm lại tại nguyên chỗ nổi lên trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Hắc Ma Vương không những không giận mà còn cười, nói, rất tốt, các hạ huyễn thuật rất cao minh, để đen nào đó mở rộng tầm mắt, nhưng lại không biết loại này huyễn thuật đến cùng có thể chống đỡ tới khi nào. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, vậy phải xem đạo hữu pháp lực, có thể chống đỡ tới khi nào rất hiển nhiên, Tiêu Phàm cũng nhìn ra được, Hắc Ma Vương nhìn như đơn giản trực tiếp công kích, kỳ thật mỗi một đao đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố chân nguyên pháp lực, dù coi như Hắc Ma Vương là thành danh đã lâu nguyên anh trung kỳ cao thủ, cũng không có khả năng thời gian dài kiên trì dạng này cuồng bạo công kích. Thật sao, chỉ sợ làm các hạ thất vọng, đen nào đó khí lực kéo dài cực kỳ. Xem đao, Hắc Ma Vương quát khẽ một tiếng, siêu 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 bỗng nhiên ở giữa, tiếng xé gió đại tác, mấy đạo đen nhánh đao mang đồng thời chém bay mà ra, phô thiên cái địa hướng tiêu phàm cắt quá khứ. Tu vi thấp đệ tử cấp thấp, ngay cả Hắc Ma Vương đến cùng bổ ra bao nhiêu đao đều không làm rõ ràng được, nhưng Ninh Khinh Ngữ cùng Nguyên Anh tu sĩ lại thấy được rõ ràng, trong nháy mắt này, Hắc Ma Vương một hơi bổ ra bảy đao nhiều. Nhất là khó được chính là, cái này bảy đao bổ đến dù nhanh, cũng nghiêm túc, mỗi một đao bổ ra đều kinh lực 10 phần, mảy may cũng không so lúc trước bổ ra mỗi một đao yếu. Ninh Khinh Ngữ bọn người không khỏi âm thầm hút một ngụm khí lạnh. Hắc Ma Vương pháp lực chi thâm hậu, ở xa bọn hắn lường trước phía trên. Người này không hổ là nhà Tây Quốc tu chân giới đại minh chủ, ổn thỏa thanh thứ nhất ghế xếp hơn trăm năm, tuyệt không phải hạnh gây nên. Cùng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Ninh khinh Ngữ tự nhận, dù coi như là mình lúc toàn thịnh, cũng xa không phải hắc ma vương địch thủ. Họ tiêu này hậu sinh, bất quá vừa mới tiến cấp trung kỳ, thậm chí ngay cả sơ kỳ cảnh giới đều vẫn chưa hoàn toàn vững chắc, liền vội vội vàng vàng hướng tiến vào trung kỳ, đối mặt hung hãn như vậy già dặn cùng giai cao thủ, như thế nào đối kháng được. Ninh khinh ngữ một trái tim, nắm chặt, tiêu phàm là thắng hay thua thậm chí sống hay chết, Ninh khinh nữ lúc đầu tuyệt không quan tâm, nàng mặc dù yêu quý trần dương nhưng đối tiêu phàm cũng không có bao nhiêu hảo cảm chỉ bất quá nàng lại rất rõ ràng một trận chiến này thắng bại đem trực tiếp quan hệ đến nàng thiên thai tông ngày sau tại ma diễm thành sinh tồn quan hệ đến trần dương sinh tử chỉ hy vọng tiêu phàm chân thực năng lực cùng hắn biểu hiện ra ngoài chấn định tự nhiên tướng xứng đôi nếu như là cố ý trang lão sói vẫy đuôi vậy coi như phiền phức lớn đối mặt hắc ma vương loại này tấn mãnh công kích tiêu phàm rốt cục động học được từ thiên diệu tiên tử huyễn thuật cố nhiên thần kỳ khó lường nhưng chính như hắc ma vương sở nói có mức cực hạn tại hắc ma vương bá đạo như vậy cùng giai cao thủ ngay cả điểm mãnh kích phía dưới không có khả năng thật dựa vào huyễn thuật chống cự đến cùng hô vảy rồng giáp nổi lên trong khoảnh khắc đem hắn toàn thân trên dưới đều bao vây lại lập tức tiếng xé gió đại tác mấy chục phiến nắm đấm lớn tiểu nhân vảy rồng bắn ra đảo mắt hóa thành hơn 10 thanh xanh mờ mờ đoạn kiếm hướng na bảy đạo uy mãnh tuyệt luân đen nhánh đao mang nghênh đón tiếp lấy. Một trận suy suy xé vài thanh âm, tất cả đao mang nháy mắt bị vảy rồng kiếm cắt thành mảnh vỡ, hóa thành điểm điểm ô quang, tiêu tán thành vô hình. Nhìn qua như thế uy mãnh bảy đao tấn công mạnh, thế mà không chịu nổi một kích, cứ như vậy bị phá mất. Tất cả mọi người đồng thời mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin. Audio điện tử võ tấn bền Hắc ma vương khóe miệng lại hiện lên một vòng nhe răng cười trong nháy mắt, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy hư giữa không chung, bỗng nhiên toát ra hơn 10 đầu màu đen cự mãng, từng đầu toàn thân đen nhánh tỏa sáng, hai mắt chỗ là hai cái màu trắng điểm sáng, lộ ra phá lệ khiếp người. Những này cự mãng toàn thân tản ra khó người mùi tanh, hình thể cực đại, mở ra miệng rộng, hướng tiêu phàm đánh tới. Hoàng tuyền sát khí, tất cả mọi người hãi nhiên biến sắc, cái này hơn 10 con cự mãng, đều đều là hoàng tuyển sát khí biến thành. Áo bào đen thiếu niên dài súng huyên hóa thành hoàng tuyển sát khí về sau, thành hắc vụ hình thái, hắc ma vương hoàng tuyển sát khí, lại hóa thành từng đầu cự mãng, hình thái cực kỳ rất thật, trực tiếp dung chuyển người thần hồn. Khó trách hắc ma vương mỗi một đao bổ ra đều rất cảm thấy phí sức, đao mang này bên trong, ngừng tụ tinh thuần nhất hoàng tuyển sát khí. Chính là hắc ma giáo trấn giáo thần công, hơn 10 đầu hoàng tuyển sát khí biến thành cự mãng bổ nhau mà đến, tuyệt không phải phổ thông pháp bảo binh khí có thể ngăn cản được. Tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, phích lịch một tiếng, kim chói như ý lôi quang tháp bắn ra, đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc hóa thành lớn gần trượng nhỏ, phích lịch bắn ra bốn phía, một chương lôi võng ẩm vang chút xuống xuống tới, vừa bổ nhào vào phụ cận hơn 10 đầu màu đen cự mãng vội vàng không kịp chuẩn bị, nhào nhào bị ngân sắc lôi điện đánh chúng, lập tức phát ra thống khổ tê tê âm thanh, vội vã lui về phía sau, thân thể cung lên, thoáng như thật cự mãng, cực kỳ phẫn nộ. Thần thông sấm sét, Hắc Ma Vương sau nghi một dương, lạnh lùng quát, thần thông sấm sét là đại đa số tà ma ngoại đạo khắc tinh. Đương nhiên đây cũng là không là tuyệt đối, nói đúng ra, hẳn là khắc chế lẫn nhau, chỉ bất quá đa số thời điểm, thần thông sấm sét sẽ chiếm theo một chút thượng phong. Đáng tiếc người cái này thần thông sấm sét cũng không thuần túy, bản thân liền mang theo ba phân ma khí. Hắc ma vương lập tức cười lạnh, thân là ma đạo cao thủ, hắn tự nhiên có thể từ như ý lôi quang tháp thả ra lôi điện bên trong phát giác được dị dạng. Tại thủy tổ tàng bảo các, Tỳ Sa Môn Thiên Vương hiển hóa chân thân, đem tòa bảo tháp này ban cho Tiêu Phàm thời điểm, như ý tháp cho thấy vô tận uy năng, cuối cùng bởi vì Tiêu Phàm người mang lôi linh chi thể, Phật tổ mới đưa tháp này định danh là Lôi Quang Tháp, nhất định phải lấy Tiêu Phàm bản thân thần thông sấm xét tiến hành thúc đẩy. Nói một cách khác, cái này như ý Lôi Quang Tháp nhưng thật ra là cái công suất máy khuếch đại, có thể đem Tiêu Phàm bản thân thần thông sấm xét uy năng thả lớn hơn nhiều lần, lại một lần nữa tính phóng xuất ra. Rất nhiều bảo vật đều có dạng này đặc tính, như ý Lôi Quang Tháp không giống bình thường ngay tại ở, bảo vật này có thể theo chủ nhân trưởng thành mà trưởng thành, Tiêu Phàm bản thân tu vi càng cao, Lôi Quang Tháp uy năng càng mạnh, mà lại tuyệt sẽ không xuất hiện bình cảnh. Coi như Tiêu Phàm tương lai trở thành Ngộ Linh Kỳ đại cao thủ, thậm chí phi thăng Huyền Linh thượng giới, trở thành Hóa Hư Kỳ cao nhân, Lôi Quang Tháp cũng giống vậy có thể tiếp tục phát huy vốn có uy năng. Chính là bởi vì Lôi Quang Tháp loại này đặc tính, Tiêu Phàm mới phát giác được, món bảo vật này có thể là thông huyền linh bảo chính phẩm mà không phải hàng nhái. Bất quá, cũng bởi vì lôi quang tháp chỉ là máy khuếch đại, cho nên lôi quang tháp thả ra thần thông sấm sét từ đầu đến cuối mang theo ba phân ma khí. Ngân dược lôi bằng vốn là trời sinh yêu linh, tiêu phàm thần thông sấm sét hoàn toàn là từ ngân dược lôi bằng tàn tạ trong nội đan lĩnh ngộ thu hoạch, cùng thuần chính đến dương thần lôi tự nhiên rất là khác biệt. Đi, hắc ma vương như chuông đồng lớn trừng mắt, bạo quát to một tiếng, hơn 10 con cự mãng phảng phất nhận một loại nào đó thúc ép, cung lên thân thể bỗng nhiên đạn phải thẳng tắp, hướng na tấm lưới điện kích bắn đi. Nháy mắt suy suy chi tiếng nổ lớn, hắc vụ nổi lên bốn phía. Màu đen cự mãng tại lôi điện chi lực oanh kích phía dưới, cực nhanh co lại nhỏ, bốc hơi ra tầng tầng lớp lớp hắc vụ, trong chốc lát liền co lại tiểu gấp 10 còn không chỉ. Bất quá khiến người giật mình là, những này co lại tiểu gấp 10 màu đen cự mãng, vậy mà thông qua lưới điện, hướng đợi tại lưới điện trung tâm tiêu phàm bổ nhào qua. Mang theo ba phân ma khí thần thông sấm sét, cuối cùng không cách nào đem tất cả hoàng tuyển sát khí đều ngăn cách bên ngoài. Hắc ma vương khóe miệng lần nữa hiện lên một tia nhe răng cười. Họ tiêu này hậu sinh cuối cùng vẫn là lâm trận kinh nghiệm quá kém, cho là có một kiện nghịch thiên bảo vật, liền có thể gối cao không lo, nhưng lại không biết trên thế giới này tất cả thần thông bảo vật đều là tương sinh tương khắc, căn bản liền không khả năng có thần vạn năng thông, cũng không có khả năng có vạn năng bảo vật. Tiêu phàm tựa hồ không nghĩ tới cự mãng còn có thể đột phá lưới điện phòng ngự, đối này một điểm phòng bị đều không có, còn đang ngẩn người, hơn 10 đầu co lại tiểu vô số lần cự mãng, liền đã quấn đến trên người hắn. Hắc Ma Vương khóe miệng nhe răng cười lại đột nhiên ngưng kết, như chuông đồng xong bóng dưng trận to. Chỉ thấy một trận gợn nước vặn vẹo dập dờn mà lên, bị cự máng cuốn lấy tiêu phàm như là bọt biển đồng dạng phá tan đến, hóa thành điểm điểm linh quang, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vậy mà vẫn như cũ chỉ là một cái huyễn tượng, tiêu phàm thả ra như ý lôi quang tháp bảo vật như vậy, vẻn vẹn chỉ là muốn bảo vệ một cái huyễn tượng nhất là quan trọng chính là bản thể của hắn đi chỗ nào rồi. Ngay tại Hắc Ma Vương kinh ngạc không thôi thời điểm, bên cạnh thân vang lên nhẹ nhàng xé vải thanh âm, không khí vặn vẹo chỗ, Tiêu Phàm bỗng nhiên hiện thân mà ra, trong tay xanh mờ mờ dài kiếm nhất vung, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, hướng hắn tật bổ xuống. Cái này hậu sinh tiểu bối, vậy mà đem huyễn thuật cùng thuấn di thuật hòa làm một thể, thời khắc mấu chốt đánh hắn trở tay không kịp. Song phương cách xa nhau gần như thế, Tiêu Phàm xuất thủ lại là như thế chi mau lẹ, dù là hắc ma vương tu vi cực cao, công lực thâm hậu, trong lúc này, cũng chỉ có thể vung đao đón đỡ, không có cái khác chiêu thuật có thể dùng. Răng rác, xanh mờ mờ cử kiếm tại ba điểm lớn đao phong trên mũi dao băng phải vỡ nát, hóa thành mười mấy mai vải màu xanh, hướng hắc ma vương kích bắn đi, đảo mắt hóa thành 12 chuôi xanh mờ mờ vảy rồng đoàn kiếm, lóng lánh sắc bén vô song hàn mang. Tại cái này cần gấp nhất quan khẩu, hắc ma vương toàn thân hắc mang lấp lánh, một kiện đen nhánh khôi giáp nổi lên, nháy mắt đem toàn thân hắn đều bao vây lại, mặt mũi tràn đầy vừa sợ vừa giận thần sắc. Mặc dù áo bảo đen thiếu niên đã nhắc nhở qua hắn, tiêu phàm thanh kiếm này có chút cổ quái, trong lúc này lại là khó lòng phòng bị. Suy suy không ngừng, xanh mờ mờ vẩy rồng đoàn kiếm những nơi đi qua, đen nhánh khôi giáp vỡ ra từng đạo lỗ hồng. Cái này khôi giáp cố nhiên là khó gặp dị bảo, nhưng cứng đối cứng như vậy, như trước vẫn là ngăn cản không nổi bản mệnh vẩy rồng kiếm sắc bén. Hắc ma vương nhanh chóng ra chóc thịt bong, bất quá khiến người giật mình là, trong vết thương phun ra, cũng không phải là máu tươi, mà là một cỗ hắc vụ, mùi tanh sông vào mũi. Hoàng tuyền sát khí, hắc ma vương thể nội đại cổ đại cổ toát ra, chính là hoàng tuyền sát khí. Tiêu phàm lấy làm kinh hãi, vội vàng nâng tay khẽ vẫy, đem 12 chuôi bản mệnh vẩy rồng kiếm đều thu hồi lại. Mặc dù hắn xem thời cơ quá nhanh, vẫn hay là có ba thanh vẩy rồng kiếm nhận hoàng tuyền sát khí ô nhiễm, linh khí tổn hao nhiều. Cần phải lấy bản mệnh chân nguyên lại bồi dưỡng một phen, mới có thể dần dần loại trừ những sát khí này ô nhiễm bất quá nhìn ra được, hắc ma vương cũng cũng không tốt đẹp gì. Tiêu phàm chỉ là pháp bảo bị hao tổn, hắn lại là bản thể bị thương, thẳng nếu không phải hắn đã đem hoàng tuyển sát khí cùng nhục thân hòa làm một thể, vừa rồi một chiêu này chính là phấn thân toái cốt nguy hiểm. Tốt, tốt, ngược lại là bản giáo chủ xem thường ngươi. Hắc ma vương giận tím mặt, gắt gao tiếp cận tiêu phàm, hung tợn khẽ nói. Người đứng xem đều lấy làm kinh hãi, song phương giao thủ không đến mấy cái đối mặt, thua thiệt thế mà là hắc ma vương, thật là khiến người cảm thấy ngoài ý muốn nguyên bản thần sắc chấn định thái cốc chủ đỗ trưởng lão bọn người đều lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng cũng không thế nào kinh hoàng qua nhiều năm như vậy hắc ma vương tại nhạc tây quốc đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất cao thủ địa vị từ không có người dung chuyển qua chỉ cần là nhạc tây quốc tu sĩ liền đều đối hắc ma vương có kinh hô mê tín tín nhiệm tiêu phàm cũng bất quá là trung kỳ tu sĩ một lúc sau khẳng định không phải hắc ma vương đối thủ hắc ma vương bỗng nhiên cắn môi phát ra một tiếng rít đã co lại tiểu vô số lần hơn 10 đầu màu đen cự mãng, phảng phất đạt được một loại nào đó triệu hoán, bay vụt mà quay về, trên đường đi không ngừng hấp thu phiêu tán tại không trung hoàng tuyền sát khí, chờ trở, trở lại hắc ma vương bên người thời điểm, sớm đã khôi phục lúc đầu hình thái, thân thể cực đại, uy mãnh vô so. Hắc ma vương miệng hơi mở, phun ra một miệng lớn máu đen, tại không trung vỡ ra, hóa thành hơn 10 khỏa huyết châu, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Hơn 10 con cự mãng thấy thế, lập tức đại hỉ, nheo nhao lắc đầu vẫy đuôi bổ nhào qua, đem hơn 10 khỏa huyết châu cắn một cái vào, nuốt xuống. Sau một khắc, hơn 10 con cự mãng liền thống khổ tê minh, toàn thân đều trướng đến đen nhánh tỏa sáng, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Tiêu phàm nâng tay khẽ vẫy, đem như ý lôi quang tháp thu hồi lại, trên thân thanh sáng nóng lánh, phải rồng giáp đã đem hắn bao vây lại. Vảy rồng giáp bên ngoài, dần hiện ra một tầng nhạt hào quang màu xanh lam, xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, phảng phất dương cung mà không phát miệng núi lửa tiêu phàm tại vảy rồng giáp bên ngoài, tăng thêm một tầng tinh viêm chi lực phòng hộ. Bình thường tà ma ngoại đạo thần thông, một khi gặp được loại này thuần túy tinh viêm chi lực, đều sẽ bị khắc chế. Hắc hắc, tiểu bối, người các loại thủ đoạn còn thật không ít, đáng tiếc, tại bản giáo chủ trước mặt, đều chẳng qua là một bữa ăn sáng thôi. Hắc ma vương tự nhiên cũng cảm nhận được cỗ này tinh viêm chi lực tinh thuần, lại chỉ là cười lạnh một tiếng, tràn ngập tự tin. Tiểu bối này thủ đoạn cũng đã dùng hết, hắn tuyệt chiêu lợi hại nhất lại còn không có làm sắp xuất hiện đến. Chỉ nghe ầm vang không ngừng, hơn người đầu màu đen cử mãng gần như đồng thời nổ tung, hóa thành đại cổ đại cổ hoàng tuyền sát khí, hướng về tiêu phàm càn quét mà đi. Những này hoàng tuyền sát khí, so sánh với áo bảo đen thiếu niên hoàng tuyền sát khí, không thể so sánh nổi, uy lực phải cường đại hơn nhiều. Quan chiến ninh khinh ngữ đám người sắc mặt đại biến, nhao nhao lui về phía sau. Thậm chí ngay cả giữa không trung thái cốc chủ đỗ trưởng lão bọn người, cũng cuống quyết điều khiển độn quang, hướng chỗ cao bay nhanh mà đi. Nếu thật là bị cái này hoàng tuyển sát khí nhiễm, cũng không phải đùa giỡn. Hắc ma vương sẽ hay không cho bọn hắn giải dược, hay là hai chuyện sự tình. Tiêu phàm nhàn nhạt, nhạt, nhìn chằm chằm Hắc ma vương, bình tĩnh đứng tại chỗ, cũng không có chút nào lui bước y tứ. Cuốn tới hoàng tuyển sát khí đụng một cái đến vẩy rồng giáp bên ngoài nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam, liền là suy suy vang lên không ngừng, nháy mắt bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hoàn toàn không cách nào đột phá tinh viêm chi lực kết thành vòng bảo hộ. Hắc Ma Vương cũng chỉ là một mực tiếp cận tiêu phàm, cũng không có động tác khác. Một cỗ hắc vụ bay lên, dần dần đem hai người chỗ thân chi địa đều che đậy, lăn lộn lượn lờ, ngoại nhân lại cũng khó có thể thấy rõ trong hắc vụ tình hình. Một sợi nhe răng cười, dần dần tại Hắc Ma Vương khóe miệng hiện lên, ánh mắt lại bỗng nhiên trở nên cực kỳ sắc bén. Một trận quỷ dị nhưng lại lại cực kỳ khí thức quen thuộc, đột nhiên từ Hắc Ma Vương thể nội thấu ra, Ma ngẫu, từ hắc ma vương thể nội lộ ra, chính là ma ngẫu khí tức. Chỉ bất quá, loại này ma ngẫu khí tức tựa hồ càng thêm huyết tinh, xa không phải thổ ma ngẫu có thể so. Hắc ma vương bào tay áo lắc một cái, bốn đạo mơ hồ bóng người ở bên cạnh hắn hiển hiện ra, dần dần trở lên rõ ràng, huyết tinh chi khí càng đậm, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Kia là ba nam một nữ, trần như nhộng, toàn thân trên dưới đều đẫm máu, mặt mũi tràn đầy thống khổ vặn vẹo thần sắc, con người màu trắng, khiến người gặp một lần phía dưới liền không rét mà run. Tiêu Phàm hai mắt có chút híp mắt, ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm nghị lại. Đây không phải bốn cái người sống, mà là bốn cỗ ma ngẫu. Mà lại, đây mới thực sự là huyết ma ngẫu, hoàn toàn do người sống tế luyện mà thành, mà không phải dùng cái khác vật liệu luyện chế, cuối cùng đem tu sĩ hồn phách đánh đi vào. Cùng biển kiêu hài cốt trùng sinh tình hình, khác hẳn hoàn toàn. Huyết ma ngẫu luyện chế quá trình cực kỳ huyết tinh, cũng cực kỳ thống khổ đồng thời thần hồn vĩnh viễn bị giam cầm tại ma ngẫu thể nội, không còn có luân hồi chuyển thế cơ hội. Khó trách những này ma ngẫu trên mặt thần sắc như thế dữ tợn, oán khí sâu như vậy nặng, thật lâu trầm thích, không chịu tiêu tán. Mà lại, tiêu phàm từ những này ma ngẫu trên thân, cảm nhận được một thủy hỏa thổ tứ hạnh chi lực, duy nhất khiếm khuyết, chính là canh kim chi lực. Những này huyết ma ngẫu trên thân mặc dù chỉ có kim đan hậu kỳ linh lực ba động, lại cho người ta cảm giác hết sức nguy hiểm, sức chiến đấu mạnh, tựa hồ xa tại bình thường ma ngẫu phía trên. Cái gì ngũ hành đại trận, rõ ràng chính là hống quỷ, các hạ rốt cục không giấu giếm nữa rồi. Tiêu Phàm trong mắt lóng lánh phẫn nộ quang mang, lạnh lùng nói: "Người này muốn bắt đi Trần Dương mục đích, chính là muốn đem Trần Dương luyện thành kim thuộc tính huyết ma ngẫu, ngũ hành đều đủ, những này huyết ma ngẫu sức chiến đấu còn muốn tăng nhiều. Có cái gì tốt giấu giếm, mặc kệ là ngũ hành đại trận hay là ngũ hành ma ngẫu, đều là vì đối phó ma thú." Tại cái này ma diễm thành ta chính là trời, lời ta nói chính là vương pháp. Nói thật cho người biết, người cái kia bạn gái, bản tọa muốn định. Loại này thuần linh thể canh kim huyết ma ngẫu, sau khi luyện thành, uy lực mạnh nhất. Ngũ hành ma ngẫu chỉnh thể uy lực, còn muốn tăng nhiều, hắc ma vương ung dung nói. Người cho rằng, người còn có cơ hội như vậy sao? Hắc ma vương liếc nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, cái này bốn cô huyết ma ngẫu sau khi luyện thành, ta vẫn nghĩ tìm luyện tập cơ hội, đáng tiếc tìm không thấy đối thủ thích hợp. Ngươi rất không tệ, hậu sinh, ta lập tức liền để ngươi tốt tốt kiến thức một chút, ngũ hành huyết ma ngẫu. Ra sao chờ uy lực, nói, một cỗ hoàng tuyển sát khí, từ trên người hắn xông ra, sau một lát, hắc ma vương liền toàn thân đều bị khói đen che phủ. Ngay cả tu luyện thiên nhãn thần thông tiêu phàm, cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể xuyên thấu qua hắc vụ, nhìn thấy một chút mơ hồ tình hình. Kia bốn cỗ huyết ma ngẫu, tựa hồ ngay tại một chút xíu biến mất, trở nên càng ngày càng mơ hồ. Mà một cỗ khí tức kinh khủng, lại từ trong hắc vụ một chút xíu thấu ra, tựa hồ có một loại nào đó khủng bố đến cực điểm đồ vật, ngay tại thành hình. Sư tỷ là cái gì? Cùng ninh khinh ngữ sóng vai đứng chung một chỗ nam trưởng lão. Trên mặt biến sắc, hạ thấp giọng hỏi, ánh mắt lộ ra cực kỳ bất an. Thực tại loại khí thức kia, quá làm người sợ hãi. Ninh khinh ngữ sau mi nhíu chặt, khẽ lắc đầu, trong mắt cũng cực nhanh hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Hừ, đợi chút nữa các ngươi liền biết, một bên áo bảo đen thiếu niên cười lạnh nói, lại là mặt mũi tràn đầy chờ mong chi tình. Tiêu Phàm cùng Hắc Ma Vương vừa khai chiến, Ninh Khinh Ngữ liền đem áo bảo đen thiếu niên câu đến bên cạnh mình. Tiêu Phàm muốn đem người này đem làm con tin, Ninh Khinh Ngữ cho rằng chỉ là một cái rất ý đồ không tồi. Mặc dù chưa chắc có thể thật uy hiếp được Hắc Ma Vương, thời khắc mấu chốt dùng để làm đàm phán thẻ đánh bạc còn được. Ninh Khinh Ngữ cũng không cho rằng Tiêu Phàm thật có thể thắng được Hắc Ma Vương. Có thể thuận lợi từ đen thủ hạ Ma Vương đào thoát, đã là kết quả tốt nhất có lẽ còn có thể để Hắc Ma Vương có chỗ cố kỵ, không đến mức lập tức hạ thủ hại Trần Dương. Bỗng nhiên ở giữa, một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức, từ hoàng tuyền sát khí bên trong tán phát ra. Cỗ khí tức này, rõ ràng là xuất từ Hắc Ma Vương, lại lại phải cường đại hơn nhiều, tuyệt đối đã đạt đến tại Nguyên Anh trung kỳ trạng thái đỉnh cao nhất, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào Hậu kỳ cảnh giới. Chẳng lẽ Hắc Ma Vương thi triển bí pháp gì, trong nháy mắt liền đem cảnh giới của mình tăng lên như thế nhiều. Hắc phụ trung tâm Tiêu phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, rốt cục thấy rõ ràng phía trước cách đó không xa tình hình. Một cái quái vật, ban đầu hắc ma vương cùng bốn cỗ huyết ma ngấu cũng không thấy, thay vào đó là một cái quái vật. Chỉ thấy quái vật này thân cao mấy trượng, toàn thân da chóc thịt bong, máu me đầm đìa, từng chút từng chút giọt rơi xuống đất, phát ra tí tách rõ ràng tiếng vang, thể đồng hồ lại có một tầng hắc khí lượn lờ, cùng mùi máu tanh hỗn cùng một chỗ, càng là làm người buồn nôn. Ngẩng đầu nhìn lên trên, lờ mờ hay là hắc ma vương bộ dáng, một đôi con người lại biến thành tái nhợt nhan sắc nhất khiến người tê cả ra đầu chính là tại hắc ma vương cái cổ ở giữa vậy mà mọc ra bốn cái đầu lờ mờ chính là tiêu phàm nhìn thấy bốn cỗ huyết ma ngẫu đầu lâu cái này bốn cái đầu tại hắc ma vương cái cổ bộ vị nhúc nhích mà động nhìn qua cực độ buồn nôn hợp thể thuật tiêu phàm con người bỗng nhiên co vào trong đầu lập tức hiện ra lệ thú hoang nguyên hỏa long động bên trong hắc ma vương đệ tử hắc bạch song sát hợp mà vì một tình hình hai tên kim đan hậu kỳ đại thành tu sĩ hợp làm một thể về sau mặc dù cảnh giới còn dừng lại tại kim đan hậu kỳ sức chiến đấu lại trực tiếp tiêu thăng đến nguyên anh kỳ một đường đuổi giết hắn cùng trừ cửu cuối cùng làm cho trừ cửu vận dụng sau cùng hai viên ly hỏa đạn mới rốt cục đem quái vật kia giải quyết hết chỉ là không nghĩ tới hắc ma vương sẽ cùng huyết ma trùng hợp ngẫu nhiên thể bốn cỗ huyết ma ngẫu lập tức liền để hắn càng bên trên một bậc thang nháy mắt đạt tới nguyên anh trung kỳ trạng thái đỉnh cao nhất tùy thời đều có thể bước vào hậu kỳ cảnh giới hắc hắc, nguyên lai like người cũng biết hợp thể thuật, tiểu bối, hiện tại người biết ta vì cái gì nhất định phải bắt lấy nhà đầu kia đi. Biến hình sau hắc ma vương khạc khạc cười, ông ông nói. Cùng bốn cỗ huyết ma trùng hợp ngẫu nhiên thể, liền có thể đạt đến tại trung kỳ trạng thái đỉnh cao nhất, một khi ngũ hành ma ngẫu luyện chế hoàn thành, tăng thêm một bộ thuần linh thể canh kim huyết ma ngẫu, không hề nghi ngờ, hắc ma vương đem đưa thân tại nguyên anh hậu kỳ lớn hàng ngũ cao thủ, dù coi như cảnh giới còn không thể đi lên, sức chiến đấu nhất định có thể cùng hậu kỳ đại tu sĩ so sánh. Mắt thấy ma thú công thành sắp đến, có thể một hơi tiêu thăng đến hậu kỳ đại tu sĩ sức chiến đấu, chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết. Chẳng những cùng ma thú lúc chiến đấu có thể đại chiếm thượng phong, cùng quốc gia khác viện quân đuổi tới, cũng đều phải phụng hắn hắc ma vương làm chủ. Tại tu chân giới, dù sao cũng là lấy thực lực nói chuyện, nắm tay người nào lớn, ai quyền lên tiếng liền nặng. Tà ma ngoại đạo, Tiêu phàm hừ một tiếng, lạnh lùng nói, chúng ta vốn chính là tà ma ngoại đạo, tiểu bối, chịu chết đi. Hắc ma vương rít lên một tiếng, kinh thiên động địa. Chỉ thấy đầy trời hoàng tuyển sát khí bên trong, bỗng nhiên mưa như chút nước mà xuống, mùi máu tanh làm người ta ngửi thấy mà phát ói, đánh xuống đều là to như hạt đậu mưa máu, hơi dính đến tiêu phàm khôi giáp bên ngoài tầng kia tinh viêm chi lực hình thành vòng bảo hộ, liền là hóa thành một mảnh huyết vụ, càng là mùi máu tanh đại tác nhạt hào quang màu xanh lam lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm đi. Cùng huyết ma ngẫu hòa làm một thể về sau, hắc ma vương vậy mà có thể thi triển máu đạo công pháp, mà lại uy lực lớn kinh người. Tiêu phàm sầm mặt lại, cổ tay khẽ đảo, màu đỏ sầm viêm linh chi nhận đã cầm ở trong tay, hai tay vung lên, hẹp dài mũi nhọn phía trên, bỗng nhiên biến sắc. Chảm, tiêu phàm quát khẽ một tiếng, một đạo dài đến mấy trượng màu lam nhạt đao mang, vạch phá hắc vụ, xem huyết vũ như không, trực tiếp hướng cách đó không xa hắc ma vương tật chảm mà đi. Trong lúc này, tiêu phàm không có chút nào lưu thủ, nháy mắt đem viêm linh chi nhận huy lực phát huy đến cực hạn, viêm linh chảm chưa hề sắc bén như thế qua. Hừ, lại là tinh viêm chi lực, điêu trùng tiểu kỹ, hắc ma vương cười lạnh liên tục, tay phải vừa nhấc một thanh hướng nóng bỏng vô so đao mang bắt tới. Ngay cả tiêu phàm đều dơ lên lông mày mau, người này vậy mà lấy thân thể đến đối kháng hắn viêm linh chạm cái này tại tiêu phàm cũng là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Dài đến mấy trượng nóng bỏng đao mang bị một phát bắt được, ngay sau đó, chính là suy một tiếng, hắc ma vương bàn tay từ đó hết thảy vì hai, khét lẹt mùi lập tức tràn ngập ra. Mà đao mang cũng cấp tốc ảm đạm, đảo mắt hóa thành vô hình, thế mà là đồng quy vô tận đấu pháp. Bất quá trong khoảnh khắc, hắc ma vương bị cắt mở bàn tay một trận máu sáng nóng lánh, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, chỉ để lại một đạo máu me đầm đìa lỗ hồng lớn. Tiểu bối, huyết ma ngẫu hợp thể thuật, tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hắc ma vương ngửa mặt lên trời cười ha hả, cổ tay khẽ đảo, phía sau lưng ba điểm đại khảm đao nổi lên, phản tay nắm chặt, trên bàn tay lâm ly máu tươi một lát liền đem đại khảm đao mũi nhọn nhuộm đỏ bừng. Hắc ma vương thiếu âm thanh im bặt mà dừng, bước nhanh đến phía trước, hét lớn một tiếng, vào đầu hướng tiêu phàm bổ xuống. Tiêu phàm lạnh lùng nhìn xem hắn, không tránh không né. Đúng lúc này, một cỗ đồng dạng khí thức kinh khủng, từ dưới mặt đất lộ ra, một viên thổ hoàng sắc tràn đầy u cục to lớn đầu to sông ra, thổ ma ngẫu hóa thân thành mấy trượng lớn nhỏ, tay cầm thổ hoàng sắc cực đại song trùy, hướng về kia gào thét mà đến ba điểm đại khảm đao nguyên kích mà lên. Mặc dù thổ ma ngẫu chỉ tương đương với nhân loại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cảnh giới, nhưng ma ngẫu sức chiến đấu cực nó cường hãn, xa không phải cùng giai tu sĩ có thể so sánh. Oanh, thổ hoàng sắc cự trùy bỗng nhiên đem ba điểm đại khảm đao chống chọi. Suy ba điểm đại đao lập tức không trở ngại chút nào cắt xuống dưới, chẳng những đem thổ hoàng sắc xong trùy cắt thành bốn đoạn, tiện thể lấy đem thổ ma ngẫu cũng từ đó mổ thành hai. Thổ ma ngẫu ở trên mặt đất một quyển, hóa thành một cỗ màu vàng gió lốc, xoay tròn lấy hướng hắc ma vương bay đi. Màu vàng cụ trong gió, ẩn ẩn còn kèm theo nào đó dạng màu đen đồ vật, cùng hắc ma vương đồng dạng, lộ ra cực kỳ nồng đậm mùi huyết tinh. Trong nháy mắt, màu vàng gió lốc liền đến hắc ma vương đỉnh đầu, rung động ầm ầm, cùng màu vàng gió lốc tán đi, một đạo màu đen ấn tỉ nổi lên, đón gió căng phồng lên, khoảnh khắc hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, hướng đồng dạng thân cao mấy trượng hắc ma vương ẩm vang chân áp mà hạ. Chính là tiêu phàm giao cho thổ ma ngẫu luyện hóa về sau bá long tỷ. Pháp bảo cực phẩm, hắc ma vương không khỏi sướng sờ ngơ ngác một chút, tiêu phàm thân là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, có được một hai kiện pháp bảo cực phẩm, cũng không khiến người quá mức ngoài ý muốn, nhưng đem pháp bảo cực phẩm giao cho một bộ ma ngẫu đến sử dụng, cũng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Gì chờ xa xỉ, bất quá hắc ma vương kinh ngạc, cũng chỉ là hơi lập tức trôi qua bá long tỉ ầm vang đánh xuống không phải do hắn suy nghĩ nhiều song tay nắm chặt ba điểm đại khảm đao một đao vung ra răng rác bá long tỉ mặt ngoài xuất hiện một đạo thật dài vết rách hắc ma vương một đao này hung mãnh việt luân toàn lực ứng phó không có chút nào lưu thủ lấy cứng trọi cứng bá long tỉ lập tức liền bày biện ra chống đỡ hết nổi thái độ màu vàng gió lốc một quyển đảo mắt hóa thành cao mấy trượng thổ ma ngẫu mặt vô biểu lộ miệng bên trong lại đọc lên một đạo cực kỳ tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Bá Long tỷ lập tức quang hoa đại phóng, vết nước kia nhanh chóng biến mất, ấn tỷ khôi phục như lúc ban đầu, khí tức lại tại tiến một bước phóng đại. Cùng lúc đó, thổ ma ngẫu bản thân khí tức nhưng đang nhanh chóng yếu đi. Rất hiển nhiên, thổ ma ngẫu ngay tại đem hắn tự thân linh lực, nhanh chóng chuyển rời đến bá long tỷ bên trong. Chỉ là, cái này linh lực cũng quá to lớn chút, nếu là phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ dạng này hướng pháp bảo bên trong quán chú linh lực, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị hút khô. Nhìn thổ ma ngẫu tình hình, lại đều có thể tiếp tục trèo chống. Lúc trước tiêu phàm thế nhưng là cho đầu tư đủ vốn liếng, cho thổ ma ngỗ luyện hóa nguyên một khỏa thổ thuộc tính cao dai linh thạch. Lấy cao dai linh thạch ẩn chứa linh lực kinh khủng, dù coi như cho nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bổ sung 5 lần linh lực, cũng thước tha có dư. Nói cách khác, trên lý luận thổ ma ngẫu đủ để trèo chống bá long tỷ 5 lần toàn lực công kích. Thổ ma ngẫu khí thức là mạnh mẽ như thế bá đạo, ngay cả lẫn mất xa xa thái cốc chủ đều lập tức phát giác được, không khỏi mặt lộ kinh sợ. Thổ ma ngẫu, cái này tựa như là ân sư đệ thổ ma ngẫu, chỉ là, làm sao khí thức lập tức trở nên cường đại như thế. Năm đó tiêu phàm diệt sát ân lão quái, thái cốc chủ cơ hồ là tận mắt nhìn thấy, ân lão quái luyện chế thổ ma ngẫu, tự nhiên cũng liền rơi xuống tiêu phàm trong tay. Nhưng năm đó có kia thổ ma ngẫu chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, làm sao bỗng nhiên ở giữa trở nên mạnh mẽ như vậy khí tức mạnh, thậm chí càng tại thái cốc chủ phía trên. Chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ ma ngẫu, liền muốn cùng bản giáo chủ đối đầu. Hắc ma vương vừa sợ vừa giận, một tiếng quát trói tai. Hai tay nắm ở ba điểm đại đao, bỗng nhiên hướng lên đâm tới. Đang, ba điểm đại đao chính chính đứng vững bá long tỷ, cũng là hắc mang đại phóng, trong lúc nhất thời, giữ lẫn nhau không dưới. Thổ ma ngẫu không chút nào để ý hắc ma vương, chỉ là không ngừng hướng bá long tỷ bên trong quán chú linh lực. Thân là một bộ ma ngẫu, vô tri vô biết, chỉ cần Tiêu Phàm không có hạ đạt chỉ lệnh mới, chỉ cần địch nhân không có tiêu diệt, thổ ma ngẫu liền sẽ không chút do so dự chiến đấu tiếp, đánh tới mình hao hết một tia linh lực cuối cùng mới thôi, hoặc là bị phá hủy. Cũng không còn cách nào gây dựng lại, là chân chính linh lực không thôi, chiến đấu không ngừng. Chỉ bất quá, thổ ma ngẫu cho dù cường hãn, cùng Hắc Ma Vương ở giữa. Dù sao cảnh giới chênh lệch cách xa, Hắc Ma Vương chống đỡ bá long tỷ đồng thời, thần niệm chi lực còn tại bốn phía tìm kiếm, kỳ quái là, thế mà không gặp tiêu phàm bóng dáng. Từ khi thổ ma ngẫu vừa hiện thân, tiêu phàm liền mất tích. Chẳng những nhìn bằng mắt thường không đến, ngay cả thần niệm chi lực cũng dò xét tìm không được. Hừ, lại tại giả thần giả quỷ, hắc ma vương hừ lạnh một tiếng, trái tay run một cái, một lớn bồng huyết vũ hắc xùy đổ xuống, đem phương viên mấy chục trượng phạm vi đều bao phủ ở bên trong. Chỉ cần tiêu phàm tại cái phạm vi này bên trong, mặc kệ hắn ẩn nặc thuật ra sao chờ cao minh, đều quả quyết không cách nào ẩn thân. Cùng huyết ma trùng hợp ngẫu nhiên thể về sau, cỗ thân thể này rất nhiều thần thông, ngay cả đen ma vương đều cảm thấy ngoài ý muốn, hoàn toàn không phải đơn thuần sách cảnh giới cao cùng sức chiến đấu đơn giản như vậy, diễn sinh ra rất nhiều ý không ngờ được quỷ dị thủ đoạn tới. Chỉ là, thủ đoạn này đối tiêu phàm tựa hồ hay là không dùng được, huyết phú vẩy qua, cái gì đều chưa từng phát sinh, phương viên trong vòng mấy chục trượng hắc vụ cuồn cuộn chính là không gặp tiêu phàm tung tích hắc ma vương đại giận đang muốn thi triển càng thêm lợi hại thần thông đỉnh đầu bá long tỷ lại bỗng nhiên bộc phát ra cực mạnh lực lượng ẩm ẩm hướng phía dưới chân áp mà tới thổ ma ngẫu đã đem bá long tỷ uy có thể phát huy đến cực hạn làm càn hắc ma vương gầm thét lên tiếng chỉ là một bộ ma ngẫu mà thôi vô tri vô biết xuẩn vật lại dám như thế hắc ma vương trái tay nắm chặt một quyền hướng lên đảo ra lập tức cuồng phong gào thét mãnh ác vô so thổ ma ngẫu cơ hồ đem tất cả linh lực đều quán chú đến bá long tỷ bên trong tự thân phòng ngự bỗng nhiên xuống đến thấp nhất đối cái này cuồng bạo tuyệt luân một quyền không có chút nào kháng cự chi lực oanh một tiếng thổ ma ngẫu thân thể cao lớn tại quyền phong dưới đánh cho vỡ nát hóa thành một đoàn xoay tròn cắt vàng hắc ma vương đại miệng há mở toàn lực khẽ hấp một cái vòng xoáy nổi lên thổ ma ngẫu biến thành cắt vàng liền đánh lấy mâm tráng bánh hướng hắn kích bắn đi thân là nhà tây quốc đệ nhất cao thủ Vô Linh cốc cốc chủ song tu bạn nữ, Hắc Ma Vương đối ma ngẫu nhược điểm 10 điểm hiểu rõ. Thấy trải qua nhiều lần tế luyện Nguyên Anh Kỳ thổ ma ngẫu, tuyệt không phải phổ thông thủ đoạn có thể diệt sát được, chỉ cần ma ngẫu thể nội hai hồn năm phách bất diệt, ma ngẫu liền có cơ hội sống lại. Nhưng hắn Hắc Ma Vương là một ngoại lệ, đem ma ngẫu luyện hóa hợp thể, đúng là hắn sở trường cho hay. Cỗ này Nguyên Anh Kỳ thổ ma ngẫu một khi luyện hóa, Hắc Ma Vương tin tưởng mình tuyệt đối có thể nhất cử đạp tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ mà không phải tại chiến đấu lực bên trên đạt tới hậu kỳ đại tu sĩ tiêu chuẩn đến lúc đó đừng bảo là trước mắt tiểu tử này tuyệt không phải mình đối thủ phóng nhãn toàn bộ nhạc tây địa khu có thể cùng mình đối nghịch cũng không có mấy cái họ tiêu này tiểu bối quả thực chính là đưa hàng tới cửa đúng lúc này một bóng người bỗng nhiên tại cách đó không xa dưới mặt đất sông ra chính là tiêu phàm khó trách vừa rồi mưa máu tìm kiếm đều không có tìm được hắn nguyên lai tiểu bối này trốn đến lòng đất tiêu phàm vừa vừa hiện thân ngón tay búng một cái một đạo đen nhánh quang mang hướng hắc ma vương kích xạ mà tới hắc ma đao hắc ma vương đầu tiên là sững sờ lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả tiểu bối này vậy mà dùng hắc ma đao tới đối phó mình chẳng lẽ váng đầu đi chẳng lẽ hắn không biết hắc ma đao là mình thành danh binh khí tiếng cười to rất nhanh liền im bặt mà dừng hắc ma vương lần nữa mở ra miệng rộng dùng sức khẽ hấp hắc ma đao thật giống như nhận một loại nào đó triệu hoán bỗng nhiên cải biến phương hướng cùng thổ ma ngẫu biến thành đoàn kia cuồn cuộn cát vàng cùng một chỗ, bị hắc ma vương hút tiến vào trong bụng. Bá Long tỉ mất đi thổ ma ngẫu linh lực gia trì, quang mang lập tức ảm đạm đi, trở nên lung lay sắp đổ. Tiểu bối, còn có cái gì tuyệt chiêu, đều xuất ra đi. Hắc ma vương đưa tay vỗ vỗ ra chóc thịt bong, máu me đầm đìa cái bụng, ha ha cười lớn nói. Hắc phụ bên ngoài, ninh khinh ngữ cùng nam trưởng lão liếc nhau. Đều là hãi nhiên biến sắc, mặc dù bọn hắn không nhìn thấy hoàng tuyển sát khí bên trong cụ thể tình hình, nhưng nghe thấy thanh âm này cũng có thể biết, trước mắt là hắc ma vương toàn mặt chiếm cứ thượng phong. Trần Dương càng là lo lắng không thôi, song quyền nắm chặt, răng trắng như tuyết gắt gao cắn đầy đặn môi dưới. Thật sâu hõm vào, chỉ hận mình tu vi quá thấp, tại cái này quan trọng trước mắt, không giúp đỡ được cái gì. Tốt, trong hắc vụ, lập tức truyền đến tiêu phàm chấn định tự nhiên thanh âm, mảy may cũng không có sắp lạc bại kinh hoàng chi ý. a à, ngay sau đó, hắc vụ bên trong lại vang lên hắc ma vương kinh ngạc thanh âm. Yêu thú luyện thể thuật, chỉ nghe tiêu phàm toàn thân trên dưới khớp xương lốp bốp vang lên không ngừng, thân thể bắt đầu tăng vọt. Trong nháy mắt kích phát cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt hai đại thiên phú thần thông. Người tự xưng là tu sĩ chính đạo, lại đi luyện tập yêu thú luyện thể thuật, hắc hắc, các người những này cái gọi là chính đạo nhân vật, giả mô hình giả thức. Ra vẻ đạo mạo, bản giáo chủ cũng coi là kiến thức. Hắc ma vương gắt gao tiếp cận tăng vào tiêu phàm, cười lạnh không thôi. Yêu thú luyện thể thuật thì sao? Nhiều nhất cũng chỉ là nhục thân đánh mạnh vào một điểm. Hắc ma vương nhưng không tin, nhân loại tu sĩ còn có thể thật đem yêu thú luyện thể thuật luyện đến bao nhiêu cao thâm cảnh giới. Đây là thể chất hạn định, yêu thú rất nhiều công pháp, nhân loại tu sĩ căn bản liền tu luyện không được. Gượng ép tu luyện lời nói, huyết mạch chịu không nổi như thế áp lực cực lớn, đã sớm bạo thể mà chết. Họ tiêu này tiểu bối, coi là tu luyện yêu thú luyện thể thuật ra mau liền có thể điên đảo càn khôn, chuyển bại thành thắng không thành. Không khỏi quá ngây thơ, hết biện pháp, có lẽ, đây đã là hắn sau cùng thủ đoạn, bất quá lập tức, hắc ma vương liền phát giác được có chút không đúng. Tiêu phàm trên thân lộ ra yêu thú khí tức, dần dần trở thành nhạt, một cỗ đường hoàng chính đại hạo nhiên chi khí, phồng lên mà ra, những nơi đi qua, hoàng tuyển sát khí nhao nhao tránh lui, không dám cận thân. Hắc ma vương âm thầm lấy làm kinh hãi, tiểu bối này tu luyện bản môn công pháp, vậy mà trời sinh liền khắc chế mình bản môn công pháp. Không phải là Nam Châu Đại Lục chính đạo 10 đại tông môn truyền thừa. Dù coi như là chính đạo 10 đại tông môn, cũng chỉ có xếp hạng cao nhất kia hai ba nhà truyền thừa công pháp, có dạng này uy năng. Trong chốc lát, tiêu phàm đã hóa thân thành thân cao hơn 10 trượng quái vật khổng lồ, bị vảy rồng giáp chăm chú bao khỏa đầu lâu, từ hoàng tuyển sát khí bên trong ló ra, hai mắt sáng ngời, nghiêm nghị sinh uy. Tiêu phàm, Trần Dương không chịu được hoan hô ra tiếng. Tiêu phàm hai mắt hướng bên này quét qua, khẽ vuốt cầm, lập tức chuyển trở về, gắt gao tiếp cận dưới chân hắc ma vương. Ngay sau đó, cự nhân hét lớn một tiếng, như là cuồn cuộn kinh lôi, chấn động đến hoàng tuyển sát khí không ngừng cuồn cuộn, hướng bốn phía lật lan đi, dần dần lộ ra sân bên trong tình hình. a, à, đây là vật gì, mọi người loáng thoáng nhìn thấy hắc ma vương cổ quái bộ dáng, không khỏi đều thất kinh. Chỉ có thái cốc chủ thần sắc như thường, tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc long tượng nặng tay, cự nhân trong miệng lần nữa hét lớn, lật bàn tay một cái, hóa thành năm ngọn núi lớn, ẩm ẩm hướng dưới chân hắc ma vương trấn ép mà hạ. Hạo nhiên chính khí quét ngang toàn trường, hoàng tuyền sát khí đảo mắt liền bị quét đến không còn một mảnh. Đây là vô cực long tượng công đệ nhị trọng tu luyện tới cảnh giới cực cao thời điểm, lĩnh ngộ ra đến đại thần thông. Lấy hạo nhiên chính khí cùng vô cực long tượng công làm căn cơ, hóa thành long tượng cự lực, hoành tảo thiên quân, chấn áp yêu tà. Mặc dù còn vẻn vẹn chỉ là lĩnh ngộ mộ được một chút ra mau, phóng xuất ra uy năng, đã không thể coi thường, đủ để khiến hết thảy đối thủ kinh hãi gan hàn. Không tốt, Hắc Ma Vương thầm kêu một tiếng, Long tượng nặng tay mới ra, hắn liền cảm thấy như là thái sơn áp đỉnh to lớn cự lực, thẳng không phải sức người chỗ có thể chống cự. Trong chấp nhóm này, Hắc Ma Vương thật sinh lập tức quay đầu đào mệnh chi ý. Vẫn là nguy hiểm, đập vào mặt, chỉ tiếc, tiêu phàm căn bản liền không cho hắn cơ hội đào tẩu, lòng tượng nặng tay đã chân áp xuống hắc ma vương hoành dưới một lòng cắn răng nghiến lợi hét lớn một tiếng lực sâu hai tay bỗng nhiên nghinh kích đi lên nguyên bản tại hắn cái cổ ở giữa không ngừng vặn vẹo bốn khỏa đầu lâu cũng đồng thời mở mắt chừng ở tiêu phàm phát ra cực kỳ kêu gào thê lương trong đêm yên tĩnh xa xa truyền ra khiến vô số người không rét mà run ba tướng tay dao hắc ma vương toàn thân lập tức truyền ra răng rắc răng rắc tiếng nổ vang kia là khớp nối không chịu nổi gánh nặng sắp sửa sụp đổ điềm báo trước. phô cực môn tiền bối tổ sư cuối cùng sức lực cả đời sáng tạo ra đại thần thông, uy lực mạnh, tuyệt không phải hắc ma vương cái này vắng vẻ chi địa thổ hoàng đế có khả năng tưởng tượng. Hắc ma vương một cái mặt đen đỏ bừng lên, hai mắt như là muốn bốc cháy lên, dốc hết toàn lực chống cự. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, bốn khỏa ma ngẫu đầu lâu, đột nhiên há to miệng, hung hăng cắn lấy hắc ma vương trên cổ, từng ngụm từng ngụm nuốt máu tươi của hắn, ưng ực ực nuốt âm thanh, dù coi như tại mấy chục trượng bên ngoài, cũng nghe được nhất thanh nhị sở, làm người trong lòng từng đợt run rẩy. Hắc ma vương sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi gợn sóng mà hạ. Bốn khỏa ma ngẫu đầu lâu lại trở nên càng ngày càng rõ ràng, bỗng nhiên buông ra miệng, lộ ra dính đầy máu tươi khiết răng trắng, khạc khạc quái tiếu. Một cỗ cực mạnh cường hãn bạo ngược khí thức, phóng lên tận trời. Hắc ma vương hai tay bắp thịt cuồn cuộn, bộc phát ra cực kỳ kinh người cự lực, vậy mà đem kia vào đầu chân áp mà dưới long tượng nặng tay, nâng lên ba phân. Đây đã là cạn kiệt toàn lực, bất quá hắc ma vương không tiếc làm tổn thương bản mệnh chân nguyên, tranh chính là trong chấp nhoáng này buông lỏng. Chỉ gặp hắn thân thể to lớn bỗng nhiên gấp gáp co lại nhỏ, đảo mắt hóa thành thường nhân lớn nhỏ, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền nghiêng nghiêng hướng giữa không trung kích bắn đi. Tiêu phàm biến thành cự nhân hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đem cự trưởng thu hồi lại, nhàn nhạt nhìn qua bỏ mạng chạy trốn hắc ma vương, nhưng lại chưa đuổi theo, ngược lại ống tay áo lắc một cái, một đạo trắng bảy cái bóng bắn ra, một tiếng cao vút huyết dài thẳng lên cửu tiêu, nháy mắt hóa thành dương cánh mấy trượng xương chim. Hai cánh chấn động, liền hướng Hắc Ma Vương bỏ chạy phương hướng mau chóng đuổi mà đi. Hắc Ma Vương tốc độ bay dù nhanh, lại nơi nào có thể cùng xương chim đánh đồng, thoáng qua ở giữa, liền bị đuổi kịp, xương chim miệng hơi mở. Một cỗ sóng máu cuồn cuộn mà xuống, hướng Hắc Ma Vương càn quét mà đi. Súc sinh, Hắc Ma Vương vừa sợ vừa giật, nhưng lại không thể không dừng lại chạy trốn bước chân, quay đầu, chuẩn bị ứng đối xương chim uy hiếp. Cùng lúc đó, thái cốc chủ, đỗ trưởng lão, nốt ruồi tu sĩ nhao nhao giật mình tỉnh lại, riêng phần mình độn quang cùng một chỗ, liền muốn tiến đến giúp đỡ. Tiêu phàm nhẹ nhàng hư một cái, vừa xài bước quá khứ, ngăn ở ba người trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn, ánh mắt nhàn nhạt, lại tràn ngập không dung kháng cự uy nghiêm trị ý. Ba người đều kìm lòng không đặng đè lại độn quang, lộ ra vừa hãi vừa sợ thần sắc. Liên đột phá đến trung kỳ trạng thái đỉnh phong đen ma vương đều bại. Bọn hắn sao lại dám chủ động lên hấn, mà lại, tiêu phàm biến thành cự trên thân người truyền đến khí tức cường đại. Chỉ có so vừa rồi càng sâu, dù coi như ba người liên thủ, cũng chưa chắc thấy là tiêu phàm đối thủ. Các hạ thật nghĩ đổi tận giết Việt A, đỗ trưởng lão đến cùng là hắc ma giáo người chủ trì, cứ việc trong lòng lật lật lo lắng lại cũng không thể không tráng lên lá gan, hướng tiêu phàm nghiêm nghị uống hỏi một câu. Ai ngờ một lời chưa tất, bên kia toa lại là một tiếng hét thảm truyền đến, mọi người vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắc ma vương bụng ở giữa nổ tung một cái động lớn, máu tươi văng khắp nơi, một đạo lốc xoáy màu vàng càn quét mà ra, ở giữa còn kèm theo một thanh như ẩn như hiện màu đen trùy thủ đao nhọt, chính là hắc ma vương lúc trước một ngụm nuốt vào trong bụng thổ ma ngấu cùng hắc ma đao còn không tới kịp luyện hóa, liền bị tiêu phàm long tượng nặng tay đánh cho đại bại mà chạy chân nguyên pháp lực gần như suy kiệt. Như thế nào còn chấn áp được, hắc ma vương bỗng dưng trợn to hai mắt, gắt gao tiếp cận hắc ma đao, trong mắt lộ ra tuyệt đối không thể tin thần sắc. Ngay cả mình bản mệnh pháp bảo, đều không nhận mình khống chế, thành đưa mình vào tử địa thủ phạm. Tiêu phàm nâng tay khẽ vẫy, hắc ma đao ở giữa không trung hóa thành một tia ô quang, kích xạ mà quay về, tiêu phàm lúc này mới nghiêng đầu đi, lạnh nhạt nói, chuôi này trên đao bản mệnh ấn ký, sớm đã bị ta biến mất, người cảm nhận được cái kia ấn ký là giả bất quá là dụ ngươi mắc lừa mà thôi. Thời khắc mấu chốt, Hắc Ma Đào Tử sẽ có hành động, huống chi còn có thổ ma ngấu cũng tại Hắc Ma Vương trong bụng, quả thực chính là hai viên bom hẹn giờ. Ngươi, Hắc Ma Vương hai mắt huyết quang bắn ra, nghiến răng nghiến lợi, một câu đều nói không nên lời. Từ khi hắn leo lên Hắc Ma dậy một chút chủ chi vị, liền chưa hề nghĩ tới, một ngày kia sẽ tại Ma Diễm Thành, tại Hắc Ma Giáo Tổng đàn sở tại địa, bị ngoại nhân diệt sát. Đây quả thực là cái chuyện cười lớn nhưng là, cái chuyện cười này hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Không đợi Hắc Ma Vương có động tác khác, đầy trời sóng máu cuồn cuộn mà xuống, trong khoảnh khắc liền đem hắn tàn khu che hết, chỉ nghe nửa tiếng cực độ không cam tâm cuồng hống im bặt mà dừng, như vậy vô thanh vô tức. Tung Hoành nhạc Tây quốc mấy trăm năm Hắc Ma giáo một thay mặt giáo chủ, tính cả hắn vừa mới luyện hóa bốn cỗ huyết ma ngẫu, cứ như vậy táng thân tại trong biển máu. Một lát sau, xương chim miệng rộng khẽ hấp, cuồn cuộn sóng máu hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng hướng giữa không trung kích bắn đi, nháy mắt liền bị xương chim hút nửa điểm không dư thừa, trắng bạch xương trên kệ, tựa hồ tăng thêm không ít tơ máu, thậm chí ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy, có huyết mạch đang chảy. Tự nhiên, loại tình hình này lóe lên liền biến mất, đa số người còn tưởng rằng là mình hoa mắt, nhìn lầm. Cứ như vậy trong chốc lát, xương thân chim bên trên tán phát khí tức, lại mạnh mẽ mấy phân ẩn ẩn đã đột phá nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, có nguyên anh trung kỳ tiêu chuẩn, chỉ là vội vàng ở giữa, khó để xác định. Sương chim tiến ra hình thức, đặc biệt không giống bình thường, tựa hồ là không có cái gì bình cảnh, cứ như vậy tự tự nhiên nhiên, một đường hướng lên đột phá. Chỉ cần tích xúc đủ cường đại chân nguyên pháp lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến dai. Tiêu phàm cho tới nay cũng chưa từng hiểu rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Sương chim một ngụm thôn vệ sóng máu, ngửa mặt lên trời huyết dài một tiếng, tiếng kêu rất là vui vẻ. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn đây hết thảy, lại chỉ cảm thấy khắp cả người sinh hàn, như trong mộng tựa hồ vẫn khó mà tiếp nhận sự thật này hắc ma vương coi là thật cứ như vậy vẫn lạc rồi. Không phải liền là đến thiên thai tông nơi này đến đi một chuyến, đem một tên trong kim đan kỳ nữ đệ tử bắt về A. Làm sao trong nháy mắt, liền biến thành cái dạng này. Cái này quan trọng trước mắt, hắc ma vương vẫn rơi, hắc ma giáo thậm chí ma diễm thành, toàn bộ nhạc Tây Quốc lập tức liền trở nên rắn mất đầu, tiếp xuống lại như thế nào cho phải. Trong lúc nhất thời, các loại nghi vấn ùn ùn kéo đến, tràn ngập tại các bộ não người bên trong, ông ông tác hưởng, hoàn toàn không an tĩnh được. Thái cốc chủ, đỗ trưởng lão, nốt ruồi nam tử không hẹn mà cùng hướng nơi xa thối lui. Chỉ cảm thấy lúc này, cách tiêu phàm càng xa càng tốt, cái này đã khôi phục bản tướng, ôn tồn lễ độ, khí độ nghiễm nhiên tuấn lãng nam tử, phản phất bỗng nhiên ở giữa biến thành địa ngục câu hồn sứ giả. Đến từ vực sâu ác ma, lúc nào cũng có thể xuất thủ lấy tính mệnh của bọn hắn. Bên này chém giết, sớm đã kinh động trong thành tu sĩ cấp cao, số đạo độn quang hướng bên này kích xạ mà đến, Nhao nhao tại Thái Cốc chủ cùng bên người thân hiện thân mà ra, hỏi: "Đỗ huynh, chuyện gì xảy ra?" "Hắc giáo chủ đâu?" Miệng bên trong là hỏi thăm Đỗ trưởng lão, ánh mắt lại thẳng vào rơi vào Tiêu Phàm trên mặt, tràn đầy vẻ kinh ngạc. "Làm sao đột nhiên chui ra một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ đến rồi?" "Đây là vị nào?" Cũng có mắt sắc người, dần dần đem Tiêu Phàm nhận ra được. Dưới mắt Tiêu Phàm, cùng mấy chục năm trước tham gia đánh cược tên kia tu là thấp nhất trong kim đan kỳ tu sĩ dung mạo bên trên cũng vô bất kỳ biến hóa nào. Nhưng khí tức bên trên cũng đã tưởng như hai người, kia cố cường đại tuyệt luân khí tức, làm cho mỗi một vị vội vàng chạy đến nguyên anh tu sĩ trong lòng đều chịu nặng, vội ý thức cùng tiêu phàm bảo trì khoảng cách nhất định, không dám tới gần. Chỉ là trong lòng âm thầm kinh ngạc, cảm thấy mình khả năng nhìn lầm. Hai người này chỉ là dung mạo tương tự, tuyệt không có khả năng là cùng một người. Không có dạng này tiến dai, quá nghịch thiên, chạy tới nguyên anh tu sĩ càng ngày càng nhiều, dần dần tụ tập mười mấy người. Chứ mấy tên ra ngoài không ở trong thành tông môn trưởng lão cùng thiên thai tông ninh khinh ngữ nam trưởng lão, nhạc tây quốc bát đại ma tông đỉnh tiêm hảo thủ. Cơ hồ đều đến nơi đây, nhao nhao tại đỗ trưởng lão bên người đè lại độn quang, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn qua tiêu phàm, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, sao bầu không khí quỷ dị như vậy. Hắc ma vương chết, liền tại tất cả mọi người lo sợ bất an, âm thầm phỏng đoán thời điểm, thái cốc chủ bỗng nhiên hét dầm lên, đưa tay chỉ tay tiêu phàm chính là hắn, chính là bị giết hắc giáo chủ. Oanh một tiếng, hiện trường lập tức sôi trào, mười mấy tên nguyên anh tu sĩ từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, chưa tỉnh hồn lại. Thái đạo hiếu, loại này không thể nói lung tung được, người thế nhưng là hắc giáo chủ song tu bạn lữ. Đúng vậy a, à, đúng vậy a, à, thái đạo hiếu, nhưng tuyệt đối đừng đùa giỡn như vậy, lúc này, lòng người lưu động, không cẩn thận liền sẽ khiến trong thành khủng hoảng. Chốc lát, liền có lão luyện thành thục người mở miệng bác bỏ, ngôn từ ở giữa, có chút không vui mọi người nhất thời nghị luận ầm ý chưa kết luận được chư vị đỗ trưởng lão quát khẽ một tiếng tiếng nghị luận lập tức liền ngừng xuống tới đoàn người đều nhìn sang thái sư tỷ nói không sai đen sư huynh xác thực ngộ hại chính là chết tại trong tay người nọ đỗ trưởng lão cũng đưa tay chỉ hướng tiêu phàm hiển nhiên tụ tập người mấy tên cùng giai hảo thủ đỗ trưởng lão lá gan cũng lớn lên dù là tiêu phàm lại cao minh thần thông quảng đại nữa đó cũng là song quyền nan địch tứ thủ hảo hán không chịu nổi nhiều người mười mấy tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cùng nhau tiến lên, loạn quyền cũng đánh chết hắn. Nhất là quan trọng chính là, Hắc Ma Vương vẫn rơi mà chết, như vậy ai chính là Hắc Ma giáo đời tiếp theo giáo chủ. Dựa theo lẽ thường đến nói, chỉ cần đỗ trưởng lão có thể vì Hắc Ma Vương báo cựu tuyết hận, giáo chủ này chi vị, xác định vững chắc chính là hắn. Mấu chốt ở chỗ, báo cựu tuyết hận đồng thời, cũng không thể đem mình góp đi vào. Mặc dù nói mọi người cùng nhau tiến lên, có thể loạn quyền đánh chết lão sư phó, nhưng trước hết nhất xông đi lên mấy người kia, lại quá nguy hiểm. Trên cơ bản là ai bên trên ai chết, người này chính là tiêu phàm, nhiều năm trước, lệ thú hoang nguyên đánh cực phản bội chạy trốn cái kia vu linh cốc người dự thi, còn hại chết ân đạo hiếu. a à, thật là hắn, kia làm sao có thể, tiếng kinh hô liên tiếp, bây giờ người này lại tại chúng ta nhạc Tây Quốc nguy hiểm nhất trước mắt, xông tiến vào ma diễm thành đến hại chết đen sư huynh, đây rõ ràng liền là muốn để chúng ta nhạc Tây Quốc diệt quốc mọi người nói chúng ta làm sao bây giờ ngậm miệng đỗ trưởng lão chính thao thao bất tuyệt muốn nhắc lên mọi người đối tiêu phàm cừu hật. thình lình tiêu phàm một tiếng gào to lập tức toàn thân lắc một cái kìm lòng không đặng ngậm miệng lại đỗ trưởng lão coi như hắc ma vương chết rồi hắc ma giáo sự tình cũng không tới phiên ngươi tới làm chủ a à? ma diễm thành sự tình liền càng thêm không tới phiên ngươi tới làm chủ tiêu phàm tiếp cận hắn lãnh đạm nói phản tay khẽ vẫy áo bào đen thiếu niên đứng ở bên cạnh hắn như có lẽ đã duy tiêu phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn bây giờ mệnh mạch còn bóp tại tiêu phàm trong tay, tận mắt thấy hắc ma vương vẫn rơi, ỷ trượng lớn nhất đã không có, giờ này khắc này, không nghe tiêu phàm, kia đó là một con đường chết. Theo ta được biết, cha trưởng lão mới là quý giáo đại trưởng lão tiêu phàm khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên, ống tay áo lắc một cái, thổ ma ngẫu tay cầm song chùy đứng trước mặt của hắn, một đoàn bóng đen từ linh thú điểm bên trong bắn ra, lăn khỏi chỗ, hóa thành một đầu cao ba trượng màu đen mãnh thú, cái chán một túm sáng như bạc lông tóc, phá lệ bắt mắt, toàn thân tản ra hóa hình kỳ linh thú huy áp mạnh mẽ, chính là Hắc Lân. Đỉnh đầu trên trời cao, xương chim hai cánh chấn động, ở trên cao nhìn xuống quan sát trong thành hết thảy. Kia cỗ phảng phất đến từ viễn cổ man hoang khí tức cường đại, khiến rất nhiều trong lòng người lo sợ bất an, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng lên nhìn quanh. Ninh Khinh Ngữ cùng nam trưởng lão liếc nhau, dưới chân độn quang cùng một chỗ, yên lặng đứng ở tiêu phàm bên cạnh thân, đối mặt đỗ trưởng lão bọn người. Phân loạn hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh vạn phân, tất cả mọi người không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Người này vậy mà có được nhiều như vậy cường hãn Nguyên Anh Kỳ giúp đỡ. Không nói đến áo bảo đen thiếu niên cha trưởng lão, cũng không nói thân chịu trọng thương ninh khinh ngữ cùng nam trưởng lão, riêng là tiêu phàm cùng hắn linh thú ma ngẫu khôi lối, cũng không phải là bọn hắn có thể giữ lại được đến có lẽ tiêu phàm còn không thể đem bọn hắn mười mấy tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều diệt sát, nhưng bọn hắn muốn lưu lại tiêu phàm, cơ hồ là không thể nào. Hắc ma vương đã chết, ninh khinh ngữ trọng thương, nhạc tây quốc chỉ có cấp cao chiến lực, tổn thất hầu như không còn, tiêu phàm một khi chạy thoát, ngày sau trả thù, như thế nào ngăn cản. Chẳng lẽ từ nay về sau, bát đại ma tông kết hợp một tông, tất cả nguyên anh tu sĩ cả ngày tua tủa như lông nhím một đoàn, nhưng cầu tự vệ. Huống chi, ninh khinh ngữ đã cho thấy thái độ, mọi người ngày sau muốn đối kháng không phải một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ mà là hai tên còn bao gồm toàn bộ thiên thai tông thiên bình phi tốc hướng tiêu phàm bên này nghiêng đã có người chậm rãi rút lui về sau chuẩn bị lặng lẽ chuồn đỗ trưởng lão mặt mũi tràn đầy nghẹn đến đỏ bừng lại là cũng không dám lại mở miệng nói một câu lúc này ai cũng biết đắc tội tiêu phàm sẽ là hậu quả gì hắc ma vương chết rồi nhưng ta không sẽ lập tức đi ngay Tiêu Phàm ánh mắt bình tĩnh tại mười mấy tên nguyên anh tu sĩ trên mặt liếc nhìn một vòng, bình tĩnh nói: "Tất cả mọi người thần sắc chuyên chú nhìn qua hắn, không ít người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết Tiêu Phàm lời này rốt cuộc là ý gì. Diệt Sát Hắc Ma Vương còn không đi, là muốn ở chỗ này giễu võ dương oai a? Lại hoặc là, còn muốn đem Hắc Ma giáo nhổ tận gốc. Ma thú sắp công thành, ta sẽ ở đây giúp các ngươi thủ thành đối đoàn người kinh ngạc, Tiêu Phàm nhìn như không thấy, tiếp tục bình tĩnh nói: tựa hồ đây hết thảy đều là đương nhiên. Mọi người càng thêm kinh ngạc, bất quá rất nhanh, đại đa số người trong lòng liền âm thầm thở phào một cái. Đang nghe Hắc Ma Vương vẫn rơi nháy mắt, trong lòng bọn họ đúng là vô so sầu lo, không phải vì Hắc Ma Vương thương cảm, mà là vì ma diễm thành tương lai, vì tông môn của mình tương lai lo lắng. Hắc Ma Vương chết rồi, Ninh Khinh Ngữ trọng thương, hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ tương đương đồng thời mất đi sức chiến đấu, nhạc Tây Quốc bát đại ma tông không có thống soái, lập tức liền lại biến thành năm bè bảy mảng lẫn nhau không lệ thuộc dạng này một đám người ô hợp là không có sức chiến đấu khi ma thú công thành thời điểm chỉ sợ một ngày đều không chịu đựng nổi thành phòng sẽ làm trận sụp đổ một khi thành phá đối nhạc tây quốc tất cả tu chân tông môn mà nói đều là tai họa ngập đầu có lẽ có một số người có thể phá vây mà đi nhưng mà đột xuất ma diễm thành về sau lại đi nơi nào đặt chân ma diễm thành vừa vỡ nhạc tây quốc toàn cảnh luân hãm chỉ ở trước mắt Nhạc Tây Quốc tu chân giới tinh nhuệ đều đã tập trung đến Ma Diễm Thành, một trận chiến này kỳ thật chính là sinh tử chi chiến. Chỉ cần chiến bại, hậu quả chính là vong quốc, tàn dư những tu sĩ này trừ đi quốc gia khác ăn nhờ ở đậu, không có những đường ra khác. Bất quá bởi như vậy, vận mệnh liền hoàn toàn nắm giữ tại trong tay người khác. Nguyên anh tu sĩ có lẽ có có thể được sơ qua lễ ngộ, môn hạ đệ tử bị người khi dễ lại là nhất định không thể nghi ngờ. Về phần Thịnh Vượng tông môn, làm vinh dự cửa nhà kia càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Thật giống như thiên thai tông sống nhờ tại ma diễm thành, lập tức liền nhận hắc ma giáo ước hiếp. Nếu như không phải tiêu phàm kịp thời đuổi tới, ngay cả ninh khinh ngữ nhất yêu quý đệ tử đều không gánh nổi. Cái này cũng là mọi người tình nguyện từ bỏ riêng phần mình tông môn tổng đàn, tự nguyện tập trung đến ma diễm thành đến nguyên nhân. Trong lúc này, giữ vững ma diễm thành mới là duy nhất có thể thực hiện chi đạo. Tiêu phàm chủ động hứa hẹn, muốn trợ giúp mọi người thủ thành, lập tức đoàn người trong lòng đều yên ổn xuống dưới. Không biết tại sao, cái này ngày xưa đã từng bị vu linh cốc bắt cóc, ép buộc tham gia lệ thú hoang nguyên đánh cược tuổi trẻ hậu sinh, tự tự nhiên nhiên có loại kia làm người an tâm lực lượng. Phảng phất chỉ cần hắn nói như vậy, liền nhất định đáng tin cậy. Chỉ muốn đạo hữu cho phép vu linh cốc cùng hắc ma giáo một lần nữa tách ra, thiếp thân liền ủng hộ đạo hữu vì nhạc Tây Quốc chi chủ. Còn không có các cái khác người nghĩ kỹ, thái cốc chủ đã mở miệng, chậm rãi nói, giọng nói vô cùng nó kiên định nhìn cũng không nhìn những người khác một chút tựa hồ cái chủ ý này sớm đã trong lòng nàng không biết chuyển bao lâu cái gì không ít người lập tức trợn mắt hốc mồm thái cốc chủ đây là có bao nhiêu thống hận hai phái sát nhập ngay cả ủng hộ tiêu phàm vì nhạc tây quốc đứng đầu nói hết ra ủng hộ một danh chính nói tu sĩ vì nhạc tây quốc chi chủ thua thiệt nàng nghĩ ra mắt thấy mọi người không hiểu thái cốc chủ bờ môi khẽ nhúc nhích hướng cách đó không xa một tên chấm mặt lão giả truyền âm nói Lang Tông Chủ, người này là người trong chính đạo. Dưới mắt dựa vào chúng ta nhạc Tây Quốc chín đại ma tông lực lược, là vô luận như thế nào đều thủ không được ma diễm thành. Nghĩ phải cầu được viện binh, không ủng hộ người này làm chủ, chẳng lẽ còn có biện pháp tốt hơn sao? Cái này chấm mặt lão giả nghiễm nhưng đã có nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền muốn bước vào trung kỳ cảnh giới, là tất cả ở đây nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bên trong. Công lực thâm hậu nhất một vị, cùng áo bảo đen thiếu niên cha trưởng lão tương đương. Lang tông chủ không khỏi trong lòng hơi động, trầm ngâm. Chẳng lẽ, Lang tông chủ còn muốn phụng Hắc Ma giáo làm chủ? Còn muốn để họ cha đặt ở trên đầu ngươi? Thái Cốc chủ lại tiếp tục nói. Một nghe đến đó, Lang tông chủ không do dự nữa, hai tay liền ôm quyền, cao giọng nói, Thái đạo hữu nói không sai, chỉ cần tiêu đạo hữu thực tình cho chúng ta Nhạc Tây quốc đồng đạo che gió che mưa, lang nào đó cùng môn hạ đệ tử, nguyện ý phụng đạo bạn vì Nhạc Tây quốc chi chủ. Nhưng có hiệu lệnh, đều nghiêm túc tuân theo. A à, cái này lang tông chủ rõ ràng tại trong mọi người có rất cao uy vọng, nghe xong hắn cũng nói như vậy, cái khác nguyên anh tu sĩ càng là kinh ngạc không thôi, nhưng lúc trước đối tiêu phàm kia cố địch ý, sớm đã giữa bất chi bất giác tiêu tán thành vô hình. Bây giờ tiêu điểm, đã không phải là có nên hay không cùng nhau tiến lên, vây công tiêu phàm, mà là có nên hay không mời hắn lưu lại khi lão đại. Chỉ là như vậy chuyển hướng, không khỏi quá thần kỳ chút. Cha trưởng lão, ý của ngươi như nào? Ninh khinh ngữ liếc mắt một liếc áo bảo đen thiếu niên, nhẹ giọng hỏi. Về phần thiên thai tông, sớm đã cho thấy thái độ. Áo bảo đen thiếu niên cắn răng một cái, nhìn qua tiêu phàm, âm u mà hỏi thăm, tiêu đạo hiếu, người thật nguyện ý lưu lại, giúp chúng ta chống cự ma thú công thành. Tuyệt vô hư ngôn, tiêu phàm trịnh trọng nói, được, như vậy, chúng ta hắc ma giáo cũng nguyện ý phụng đạo bạn làm chủ, thống soái nhạc Tây Quốc các phái tu chân đồng đạo. Áo bảo đen thiếu niên cố nhiên ương ngạnh, nhưng cũng là có phần người quyết đoán vật. Lại nói, Hắn bây giờ tính mệnh bóp tại Tiêu Phàm trong tay, cũng tuyệt đối không dám coi là thật cùng Tiêu Phàm đối nghịch. Tiêu Phàm ngay cả đen ma vương đều giết, tuyệt không ngại lại nhiều giết hắn một cái. Thậm chí ở đây đem hắc ma giáo ba tên nguyên anh cao thủ một lần diệt sát, để hắc ma giáo từ đây tan thành mây khói, cũng có thể. Tại tu chân giới, thực lực tuyệt đối liền mang ý nghĩa tuyệt đối quyền lên tiếng. Tiêu Phàm nếu thật là đem hắc ma giáo diệt, nhạc Tây quốc những này tu chân tông môn, tuyệt sẽ không có người có can đảm nhảy ra hướng hắn trả thù đỗ trưởng lão, người lại ý như thế nào? Áo bào đen thiếu niên câu này lời vừa ra khỏi miệng, thái cốc chủ liền nhìn chầm chầm đỗ trưởng lão, hỏi một câu. Hai nữ nhân kẻ sướng người họa, phối hợp ngược lại là cực kỳ ăn ý. Đỗ trưởng lão trong lòng chửi ầm lên, trên mặt lại gạt ra vẻ tươi cười, nói, hắc hắc, trong giáo sự tình, đã có cha sư huynh làm chủ, tại hạ tự nhiên là không có ý kiến gì lúc này có ý kiến, đây không phải là tự hành muốn chết ha. Tiêu phàm ánh mắt, vô tình hay cố ý rơi vào hắc sa môn cát lão quái trên mặt. Vị này cùng hắn cũng là quen biết đã lâu, năm đó bắt lấy trừ cửu đi lệ thú hoang nguyên tham gia đánh cược, cũng bởi vậy thúc đẩy tiêu phàm cùng trừ cửu quá mệnh giao tình. Chỉ bất quá cát lão quái vừa mới vội vã chạy tới thời điểm, nằm mơ đều không hề nghĩ tới, sẽ ở đây nhìn thấy tiêu phàm. Mà lại, tiêu phàm còn tiến dài thành nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Cát lão quái cái này giật mình, không thể coi thường, lúc ấy liền liên tục không ngừng đè lại độn quang, đứng xa xa, Sinh sợ làm cho Tiêu Phàm chú ý. Bị một tên có cố hận nguyên anh trung kỳ tu sĩ để mắt tới, có cái gì tốt. Nhưng là rất rõ ràng, Tiêu Phàm không có ý định bỏ qua hắn, khóe miệng hiện lên một tia nụ cười ý vị thâm trường, Từ Tốn nói, "Đường cát bạn, nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng." Cát lão quái không khỏi xấu hổ phi thường, xa xa ôm quyền, tăng hắn một cái, nói, "Nhận được Tiêu đạo hữu quải niệm. Nhiều năm như vậy, ta nhìn đường cát bạn thể cốt còn quá cứng rắn lãng, không biết đường các bạn phải chăng còn nhớ được trừ cửu huynh cát lão quái càng thêm xấu hổ ngượng ngùng nói tiêu đạo hiếu cái này tiêu phàm lạnh nhạt nói đường các bạn có lẽ còn không biết trừ cửu huynh thân phận chân thật a à. nếu là biết ta lo lắng đường các bạn từ nay về sau sẽ ngủ không yên a à, cái này tiêu đạo hiếu hắc hắc người cũng không nên hù dọa ta lão xa miệng bên trong là nói như vậy cát lão quái trên mặt lại lộ ra vẻ tò mò cái khác không ít người cũng giống như hắn tựa hồ đối với trừ cửu thân phận chân thật có phần cảm thấy hứng thú. Không biết đường các bạn phải chăng nghe nói qua Nam Châu Đại Lục Thái Thượng Tông. Thái Thượng Tông, tự nhiên nghe nói qua, nghe nói là Nam Châu Đại Lục chính đạo 10 đại tông môn một trong. cát lão quái bận biểu tức nói, trên mặt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Lúc này, tiêu phàm nâng lên Thái Thượng Tông, hẳn là trừ cửu hay là Thái Thượng Tông đệ tử. Đúng vậy, trừ cửu huynh chính là Thái Thượng Tông thiếu tông chủ, Thái Thượng Tông tông chủ phương thánh nhân tiền bối duy nhất nghĩa tử a à, lời vừa nói ra, chẳng những cát lão quái giật nảy cả mình, những người khác cũng cùng nhau kinh ngạc không thôi. Tiêu đạo hiếu, cái này, không phải là đang nhạo báng ta lão xa a à. Chố mắt thật lâu, cát lão quái mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cười khổ nói. Tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trong chớp nhoáng trở nên cực kỳ sắc bén. Cát lão quái bận biểu tức nói, tiêu đạo hiếu, tại hạ năm đó xác thực không biết trừ đạo hiếu là thái thượng tông thiếu chủ, nếu không chỗ này dám đắc tội, may mà các nhân thiên tướng trừ đạo hữu cùng tiêu đạo hữu tại lệ thú hoang nguyên đều lông tóc không tổn hao tại hạ tội nghiệt còn không tính 10 điểm sâu nặng bây giờ tiêu đạo hữu nghĩa bạc vân thiên lấy ơn báo oán cát nào đó cùng cái khác đồng đạo đồng dạng cảm kích không thôi cát nào đó bất tài nguyện xuất hắc sa môn một đám đệ tử phụng tiêu đạo hữu vì nhạc tây quốc chi chủ từ nay về sau tinh kỳ chỉ không dám hậu nhân nói hai tay ôm quyền hướng tiêu phàm khom người một cái thật sâu ngữ khí 10 điểm chân thành lúc này, liền xem như cái kẻ ngu, cũng biết nên làm như thế nào. Ninh khinh ngữ chậm rãi tiến lên một bước, ánh mắt tại trên mặt mọi người vừa đi vừa về quét qua, nhẹ nói, nhạc Tây Quốc cửu đại tông môn, hắc ma giáo, thiên thai tông, phu linh cốc, hỗn nguyên tông, hắc sa môn đều nguyện ý phụng tiêu đạo hữu vì một nước tri tôn, tại tiêu đạo hữu dưới trướng, cộng đồng chống cự ma thú công thành. Không biết mấy vị khác đạo hữu ý như thế nào. Cửu đại tông môn, đã có năm đại tông môn nguyện ý đầu hàng, còn lại mấy tên nguyên anh tu sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau việc đã đến nước này kỳ thật bọn hắn đã không có lựa chọn chỉ là đoàn người trong đầu còn có chút chóng mặt người này không phải tu sĩ chính đạo a vừa mới giết khắc ma vương theo lý chính là chín đại ma tông tử địch làm sao trong nháy mắt liền thành nhạc tây quốc chi chủ rồi mặc dù nói sự cấp tòng quyền nhưng cái này ảo thuật trở nên cũng thực tế có chút quá không hợp thói thường còn lại những người kia cũng không do dự bao lâu lẫn nhau lấy ánh mắt trao đổi một chút ý kiến, liền không hẹn mà cùng hướng tiêu phàm ôm quyền không người, cùng kêu lên nói, ta cùng nguyện suốt môn hạ đệ tử, phụng tiêu đạo hữu vì nhạc Tây Quốc chi chủ, nhưng có hiệu lệnh, đều nghiêm túc tuân theo. Ninh khinh ngữ cùng thái cốc chủ liếc nhau, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền đứng ở tiêu phàm đối diện, hai tay ôm quyền, không người hạ bái. Nhạc Tây Quốc tu chân đồng đạo, bái kiến tiêu minh chủ. Minh chủ uy vũ, nhạc Tây Quốc chi chủ sự tình cuối cùng phát triển thành bộ dáng như vậy, ngay cả tiêu phàm chính mình cũng có chút phạm choáng. Đây cũng không phải là hắn dự liệu bên trong kết quả, lúc trước chỉ muốn mang theo Trần Dương rời đi, liệu tất cũng không có người ngăn ngăn được, ai ngờ lại biến thành cái dạng này. Bất quá tiêu phàm cũng rất thanh tỉnh, biết trước mắt đám người này mỗi người đều có mục đích riêng, cái gọi là phụng mình vì minh chủ, bất quá là rơi vào đường cùng tạm thời thỏa hiệp mà thôi, mình nếu thật là ban xuống cái gì hiệu lệnh, bọn hắn nếu là chịu nghiêm túc tuân theo mới gọi là có quỷ nhưng muốn giữ vững ma diễm thành việc cấp bách chính là nhất định phải đem những người này biện thành một sợi dây thừng nếu không dù coi như hắn tiêu phàm có ba đầu sáu tay cũng vô sự vô bổ đúng vào lúc này một cái thanh âm hùng hồn ầm vang vang lên quý minh quốc ngối võ cửa triệu thiên khuê xuất quý minh quốc tu chân đồng đạo đến đây tiếp ma diễm thành chư vị đồng đạo triệu thiên khuê vừa mới hòa tính hạ đi lập tức lại sôi trào chúng người đưa mắt nhìn nhau đều đều là vừa mừng vừa sợ một tên hắc ma giáo kim đan đệ tử, điều khiển độn quang, chạy như bay đến, hướng áo bảo đen thiếu niên vừa chắp tay, không người nói, khởi bẩm cha trưởng lão, quý minh quốc triệu thiên khuê mấy vị tiền bối, đã đến ngoài thành, nói là muốn vào thành bái phòng, mời cha trưởng lão định đoạt. Áo bảo đen thiếu niên tại hắc ma giáo địa vị 10 điểm tôn sùng, ngày bình thường trong giáo sự vụ ngày thường, đều là hắn tại xử trí, chỉ có trọng đại sự vụ, hắc ma vương mới sẽ tự thân xuất mã bởi vậy tên này hắc ma giáo đệ tử rõ ràng nhìn thấy giáo chủ phu nhân cùng đỗ trưởng lão đều tại cũng vẫn là không chút do so dự hướng cha trưởng lão bẩm báo cha trưởng lão đang muốn mở miệng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó bận biểu tức hướng một bên tiêu phàm ôm quyền chắp tay nói việc này nên khi xử trí như thế nào mời minh chủ chỉ thị vừa bái qua minh chủ lập tức liền tự tác chủ trương sợ là không được tốt tiêu phàm khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười triệu thiên khuê tới còn thật là đúng lúc đi cùng đi đón đỡ Triệu đạo hữu cùng Quý Minh quốc đồng đạo. Tất cả mọi người trong lòng rất có lo nghĩ, trong lúc này, lại cũng chỉ có thể theo tiêu phàm cùng một chỗ, trước hướng ngoài thành đón đỡ Triệu Thiên Khuê bọn người. Đây chính là trước hết nhất đuổi tới Ma Diễm thành viện binh. Quý Minh quốc người tới không nhiều, bao quát Triệu Thiên Khuê ở bên trong, hết thảy sáu tên nguyên anh tu sĩ. Nó dư năm người đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi, phục sức khác nhau, trên thân lộ ra khí tức cũng không giống nhau, hiển nhiên là phân thuộc khác biệt tông môn theo tiêu phàm biết quý minh quốc tu chân giới thực lực cũng không so nhạc tây quốc mạnh lên bao nhiêu danh xưng đệ nhất cao thủ triệu thiên khuê cũng chỉ là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ những tông môn khác thủ lĩnh đa số chỉ là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới bằng không mà nói lúc trước nhạc tây quốc chính đạo tông môn cũng không đến nỗi toàn bộ bị đuổi đi ra tiêu tiên sinh tại ma diễm thành nhìn thấy tiêu phàm triệu thiên khuê cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tiêu phàm nói sớm muốn đi ma diễm thành tìm kiếm bạn lữ của mình nhưng Triệu Thiên Khuê cũng tuyệt đối nghĩ không ra, sẽ tại dạng này trường hợp nhìn thấy tiêu phàm ngẩng đầu mà bước đi ở phía trước, đi theo phía sau một đống lớn ma đạo nguyên anh tu sĩ. Nhiễm nhiên là những người này thủ lĩnh, chẳng lẽ ma diễm thành lão đại, không phải là hắc ma vương sao? Đây là có chuyện gì? Triệu huynh đến thật nhanh, tiêu phàm mỉm cười hướng Triệu Thiên Khuê ôm quyền làm lễ. Tiêu tiên sinh, đây là, Triệu Thiên Khuê một bên liên tục không ngừng ôm quyền hoàn lễ, một bên dướn cổ lên bốn phía quan sát, quả thật không thấy hắc ma vương cái bóng trong lòng nghi hoặc càng sâu theo sát tiêu phàm sau lưng ninh khinh ngữ bỗng nhiên mồm miệng khinh động hướng triệu thiên khuê truyền âm nói tốt gọi triệu môn chủ biết được hắc ma vương đã bị tiêu đạo hữu diệt sát đi dưới mắt tiêu đạo hữu mới là ta nhạc tây quốc tu chân đồng đạo đại minh chủ ninh khinh ngữ gì cùng cơ chí liếc thấy được đi ra triệu thiên khuê cùng tiêu phàm có cũ đồng thời đối tiêu phàm hết sức kính trọng miệng nói tiên sinh này quả không đơn giản mặc dù tạm thời còn không biết triệu thiên khuê vì cái gì dạng này kính trọng tiêu phàm nhưng trong lúc này có được triệu thiên khuê dạng này ngoại viện đối bấp bênh ý nghĩ khác nhau ma diễm thành đến nói cực kỳ trọng yếu đây là tiêu phàm thực sự trở thành ma diễm thành lão đại trở thành nhạc tây quốc một nước tri tôn mấu chốt triệu thiên khuê giật nảy cả mình tin tức này thực tế làm cho người rất chấn kinh bất quá triệu thiên khuê cũng không hổ là một nước tri tôn lập tức liền chấn định lại liên tưởng đến tiêu phàm đã từng rất nhẹ nhàng chế trụ mình, như vậy diệt sát Hắc Ma Vương cũng không coi là nhiều không hợp thói thường. Tại Triệu Thiên Khuê nghĩ đến, Hắc Ma Vương tu vi thật sự, cùng mình cũng chỉ tại sản sản với nhau. Chỉ là tiêu phàm tại sao lại biến thành nhạc Tây Quốc tu chân giới đại minh chủ, lại là có chút làm không rõ ràng. Nhưng mà bất kể nói thế nào, cùng tiêu phàm liên hệ, tuyệt đối tốt qua cùng Hắc Ma Vương liên hệ. Điểm này, đãi không thể nghi ngờ hỏi. Quý Minh Quốc ngối võ cửa Triệu Thiên Khuê, gặp qua Tiêu Minh Chủ. Triệu Thiên Khuê lập tức lần nữa ôm quyền, nghiêm nghị nói: "Triệu môn chủ khách khí, Quý Minh quốc đạo hữu nhóm đường xa mà đến, gấp rút tiếp viện Nhạc Tây quốc, Tiêu Mỗ cùng Nhạc Tây quốc toàn thể đồng đạo, khắc sâu trong lòng mũ Tạng Tiêu Phàm cũng hai tay ôm quyền, khách khí nói, thần sắc nghiêm túc. Lập tức Triệu Thiên Khuê vì Tiêu Phàm giới thiệu đồng hành mấy tên nguyên anh tu sĩ, Tiêu Phàm vội vàng cùng bọn hắn một gặp một lần lễ. Về phần những người khác, ngược lại là không cần dẫn giới. Quý Minh Quốc gần sát nhạc Tây Quốc, tất cả mọi người là một phái chi tôn, qua nhiều năm như vậy, coi như chưa từng gặp mặt, nhưng cũng là nghe tiếng đã lâu, chỉ cần nhắc lên danh tự, liền là giật mình. Đoàn người ở ngoài thành làm lễ hàn huyên đã xong, áo bảo đen thiếu niên tự mình dẫn đường, dẫn dắt trước mọi người hướng hắc ma giáo tổng đàn, mở rộng đen ma điện cửa chính, đem một đám khách quý lĩnh đi vào. Hắc ma giáo đệ tử chấp sự nhóm, luống cuống tay chân dọn xong số ghế. Mọi người cùng đề cử tiêu phàm cùng triệu thiên khuê ngồi thủ tịch, những người còn lại các loại, phân chủ khách ngồi xuống. Lúc này, hắc ma giáo đệ tử tầm thường, còn căn bản cũng không biết, giáo chủ của bọn hắn đã bị cao cứ thủ vị tiêu phàm diệt sát, chỉ là ở trong lòng âm thầm kỳ quái, làm sao mở đen ma điện cửa chính, nhưng không thấy giáo chủ hiện thân, một cái tuổi quá trẻ kẻ ngoại lai, lại không chút khách khí, việc nhân đức không nhường ai ngồi tại giáo chủ vị trí bên trên. Quả nhiên là không hiểu thấu, bất quá nhìn xem giáo chủ phu nhân, cha trưởng lão, đỗ trưởng lão đều giữ im lặng, Cung cung kính kính ngồi ở một bên, những này đệ tử cấp thấp, liền càng thêm không dám lung tung nghị luận. Tiêu tiên sinh, chúng ta là đến tiếp viện vừa mới rơi xuống cái, triệu thiên khuê liền khai môn kiến sơn nói. Dựa theo tiêu tiên sinh đề nghị, quý minh quốc cơ hồ cả nước động viên, tất cả tu chân đồng đạo đều phát động lên. Hiện tại, đại quân liền chú đóng ở An Viễn Thành, tùy thời có thể tới tiếp viện tiêu phàm chưa mở miệng. Cái khác nhạc Tây Quốc Nguyên Anh các tu sĩ liền nhau nhau thở phào một cái, lộ ra nụ cười vui mừng Quý Minh Quốc tu chân giới thực lực không tại nhạc Tây Quốc phía dưới, nếu quả thật cả nước động viên lời nói, chẳng khác nào đối kháng ma thú lực lượng bỗng nhiên cường đại gấp đôi. Cái này là ma thú xâm lấn đến nay, bọn hắn nghe được nhất tin tức tốt. An Viễn Thành ngay tại hai nước biên cảnh chỗ giao giới, là Quý Minh Quốc cách ma diễm thành gần nhất thành trì. Chỉ là, cái gì gọi là tiêu tiên sinh đề nghị. Thấy mọi người không hiểu, Triệu Thiên Khuê liền là nói, các vị đạo hiếu, gia đoàn người còn có chỗ không biết, Tiêu tiên sinh thế nhưng là triệu mộ ân nhân cứu mạng. Cũng là Nam Châu đại lục Hoắc Sơn quốc Kim Châu thành một đời y thánh. A, à, Kim Châu thành y thánh, mọi người càng là hai mặt nhìn nhau, tựa hồ hoàn toàn bị kinh sợ. Tại Nhạc Tây quốc dạng này vắng vẻ địa phương, Nam Châu đại lục bất luận cái gì một chỗ đều là tu chân thiên đường, về phần Kim Châu thành y thánh, tại Nhạc Tây quốc đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh, không ít người đều nghe nói qua chuyện như vậy. Có thể trở thành y thánh, đều đều là y thuật thông huyền có thể tái tạo lại toàn thân thần y. Lại không nghĩ tới, tại trước mặt bọn hắn, an vị lấy một vị. Tiêu phàm khoát tay áo, khẽ cười nói, triệu huynh nói quá lời, chị bệnh cứu người, chính là thầy thuốc thiên chức. Ân nhân mà nói, đừng muốn nhắc lại triệu thiên khuê lại tiếp tục nói, chư vị, tiêu tiên sinh trước đó vài ngày tại Hồng Vụ Thành vì tại hạ chữa bệnh thời điểm, liền từng cùng ta cho tới nhạc Tây Quốc tình thế, để tại hạ vì nhạc Tây Quốc đồng đạo cung cấp chi viện. Nói thật, nếu không phải tiêu tiên sinh đề nghị, tại hạ lại còn không tới nhanh như vậy nhạc tây quốc nguyên anh các tu sĩ liếc nhau đều kìm lòng không đặng nhẹ gật đầu đặt lúc trước triệu thiên khuê nói loại lời này không ai sẽ tin tưởng nhưng tiêu phàm chủ động hứa hẹn lưu lại giúp mọi người chống cự ma thú tiến công lại hoàn toàn cải biến mọi người quan niệm cái này rất phù hợp tiêu phàm tác phong làm việc không thể không nói những này chân chính chính đạo cao thủ hay là đầy cõi lòng hiệp liệt chi khí nói thật tại hạ cũng chưa từng nghĩ đến nhạc tây quốc các vị đạo hiếu đã phụng tiêu tiên sinh làm chủ. Nhưng triệu mỗ thật cao hứng, tiêu tiên sinh, tiếp xuống nên như thế nào làm việc, mời ngươi chỉ thị, triệu mỗ cùng quý minh quốc mấy chục ngàn đồng đạo, duy tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó triệu thiên khuê hướng tiêu phàm liền ôm quyền, rất thành khẩn nói. Hắn lần này đến đây ma diễm thành, nguyên bản có mấy cái mục đích, nó một chính là cùng hắc ma vương gặp gỡ, thương nghị song phương hợp tác như thế nào. Ma thú cố nhiên muốn đối phó, nhưng hắc ma vương cùng nhạc tây quốc ma đạo tu sĩ, cũng nhất định phải coi chừng. Bọn gia hỏa này cũng không có gì đạo nghĩa tốt giảng. Cũng không nên mình nhìn dặm xa xôi chạy tới chi viện, ngược lại bị người mưu hại đi. Đó chính là chuyện cười lớn. Còn nữa, Triệu Thiên Khuê cũng có chút bận tâm tiêu phàm an nguy. Mặc dù lấy đường đường Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi, muốn tại ma diễm thành thần không biết quỷ không hay mang đi một nữ tử, thực tế chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng ma diễm thành dù sao cũng là nhạc Tây Quốc Đô Thành, hắc ma giáo hang ổ. Vạn nhất sự có không hài, vô luận như thế nào đều phải giúp tiêu phàm thoát thân bệnh tình của hắn vẫn chờ tiêu phàm trị liệu đâu bây giờ tiêu phàm bỗng nhiên liền thành nhạc tây quốc minh chủ thay thế hắc ma vương địa vị ban đầu lo lắng tự nhiên là tan thành mây khói được đã triệu huynh nói như vậy thời kỳ phi thường tại hạ cũng khác biệt triệu huynh khách khí vì đối kháng ma thú vì toàn bộ nhạc tây địa khu an nguy mọi người xác thực nhất định phải chân thành hợp tác hợp mưu hợp sức tại dạng này quan khẩu nếu là còn chân trong chân ngoài, đều có dị trí, vậy cũng chỉ có thể bị ma thú một một kích phá tiêu phàm nói, hai mắt sáng ngời, tại một đám nhạc Tây Quốc thủ lĩnh trên mặt đảo qua. Mời minh chủ yên tâm, chúng ta như là đã phụng ngươi làm chủ, tự nhiên hết thảy đều tuân theo minh chủ phân phó, tuyệt không dám làm trái ninh khinh ngữ nhẹ nói. Những người khác lập tức nhao nhao phụ họa, như thế tốt lắm, vậy kế tiếp, chúng ta liền thương nghị một chút cụ thể đối sách đi. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm nói. Bóng đêm càng thâm, Ma Diễm Thành yên lặng như tờ. Mặc dù là tu chân thành thị, nhưng ma thú đại quân áp cảnh, trong thành đồng dạng thực hành cấm đi lại ban đêm. Cùng ma thú tác chiến, không cần lo lắng mật thám hỗn vào thành bên trong, nhưng cấm đi lại ban đêm mục đích, lại là phòng ngừa tình hình ngoài ý muốn phát sinh lúc, ở trong thành gây nên không tất yếu hỗn loạn. Buổi tối tầm nhìn, dù sao không bằng ban ngày, rất nhiều hiểu lầm cũng có thể dẫn phát hỗn loạn. Bất quá tại thiên thai tông trụ sở, ninh khinh ngữ trụ sở, nhưng như cũng đèn đuốc sáng trưng tiêu phàm trần dương ninh khinh nữ nam trưởng lão ở trong mật thất ngồi xếp bằng tiêu phàm tay phải ba ngón tay khoác lên ninh khinh nữ mạch trên cổ tay hai mắt khép hờ ngay tại cho nàng bắt mạch lông mày dần dần nhau. trần dương tại một bên mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu nhưng cũng không dám mở miệng quấy dày thẳng đến tiêu phàm chậm rãi đem ngón tay giơ lên rời đi ninh khinh nữ mạch cổ tay trần dương mới khẩn cấp hỏi thế nào sư phụ thương thế không sao a à? tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu nói, khác thương thế cũng là thôi, chân nguyên tiêu hao qua kịch, đốc mạch, đới mạch, tay thiểu dương tam tiêu kinh cố bị tổn thương. Thương thế mặc dù nặng nề, chỉ cần dùng thuốc đối chứng, cũng không khó điều dưỡng. Nhưng ninh đạo hữu thể nội nhiệt độc, lại có chút cổ quái, ngay cả ta cũng không biết là lai lịch ra sao. Ninh khinh ngữ giật mình nói, nhiệt độc, tiêu phàm nghiêm mặt nói, đúng vậy, chẳng lẽ đạo hữu mình không có cảm giác được sao? Chưa từng, ninh khinh ngữ đại mi cũng nhíu chặt, chỉ là tại vận công chữa thương thời điểm, luôn cảm giác có mấy phân khô nóng, thiếp thân còn tưởng rằng là tay tiểu dương tam tiêu kinh bị hao tổn tạo thành. Chiếu tiêu đạo hữu nói như vậy, vậy mà là một loại nào đó nhiệt độc a Tiêu phàm nhíu mày nói, chính là bởi vì dạng này, cho nên mới khá là phiền toái. Cái này nhiệt độc vốn là dấu ở đới mạch bên trong, ninh đạo hữu khoảng thời gian này tự hành vận công chữa thương thời điểm, tại trong lúc lơ đắng đã đem nhiệt độc vận đến toàn thân các nơi, xoắn suýt ở trong kinh mạch loại tình hình này. Chính là mỗi vị lang chung đều đau đầu nhất. Độc tính xâm nhập kinh mạch, dùng thuốc lúc liền không thể không đặc biệt cẩn thận, mà lại nhân thể mỗi chỗ kinh mạch đều đều có các đặc tính, nhiệt độc cùng kinh mạch quấn quyết lấy nhau, thường thường sẽ phát sinh không tưởng được biến dị. Tại loại trừ chỗ này kinh mạch độc tính lúc, nếu như thao tác không thích đáng, lại dễ dàng gây nên nơi khác kinh mạch tiềm ẩn nhiệt độc cấp tính phát tác. Trên địa cầu, Tây y học giới xưng loại tình hình này vì tế bào ung thư khuyết tán, cơ bản đều là bệnh nan y, không thể cứu vãn. Bất quá cái này dù sao cũng là tại tu chân giới, Ninh Khinh Ngữ bản thân là nguyên anh trung kỳ cao thủ. Năng lực chống cự cực mạnh, nhiệt độc mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải không có thuốc nào cứu được. Tiêu Phàm, có biện pháp nào sao? Trần Dương liền vội vàng hỏi, nàng biết Tiêu Phàm y thuật cực dai, cái này không? Còn tại Kim Châu thành nháo cái y thánh tôn ngậm, biện pháp ngược lại là có, nhất biện pháp ổn thỏa, chính là lấy 10.000 năm hàn ngọc làm giường, ở bên trên đả tọa điều tức. Mượn nhờ hàn ngọc chi lực, một chút xíu đem nhiệt độc sắp xếp ra ngoài thân thể đoán chừng có 3 năm tả hữu thời gian, hẳn là liền không sai biệt lắm. Bất quá, tại trong 3 năm này, quyết không thể cùng người tranh đấu. Vận dụng chân nguyên pháp lực, Trần Dương liền buồn bực một chút, nháy nháy mắt, nói, kia làm sao có thể. Ma thú công thành sắp đến, thân là thiên thai tông tông chủ, nhà Tây Quốc còn sót lại nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nàng có thể nào có đầu rút cổ không ra. Đừng bảo là 3 năm, chính là 3 tháng đều không được. Ta cũng biết không có khả năng. Trung sách chính là trước uống thuốc, cưỡng ép đem nhiệt độc đè xuống, cùng đánh lui ma thú về sau, lại dùng vừa rồi biện pháp kia, chậm rãi bài độc. Bất quá ma thú công thành thời điểm, nguy hiểm rất khó khống chế. Toàn lực ứng phó cùng ma thú tranh đấu, khó đảm bảo nhiệt độc sẽ không bỗng nhiên phát tác, một khi dây dưa quá sâu, chỉ sợ dùng 10.000 năm hàn ngọc, cũng chưa chắc có thể đem nhiệt độc sắp xếp chỉ toàn tiêu phàm chậm rãi nói. Chẳng lẽ liền không có lập tức trị biện pháp tốt sao? Trần Dương gấp, trông mong nhìn qua hắn có tiêu phàm khẽ gật đầu một cái, Trần Dương không khỏi đại hỉ, gấp vội vàng nắm được cánh tay của hắn, liên tục lay động, nói, thật. Người mau nói, người mau nói, chính là quá mạo hiểm, một nước vô ý, liền sẽ ra cái sọt lớn. a à, Trần Dương lại sửng sốt, ninh khinh ngữ mỉm cười, nói, tiêu đạo hữu không ngại nói nghe một chút, có lẽ thiếp thân nghị nguyện ý mạo hiểm thử một lần tiêu phàm trầm ngâm nói. Mặc dù ta không biết ninh tông chủ trên thân cái này nhiệt độc đến cùng là lai lịch ra sao, nhưng đã là nhiệt độc, như vậy nóng lạnh tướng công, luôn luôn đối chứng. Chỉ là, nhiệt độc đã xâm nhập ninh tông chủ kinh mạch tạng phủ, muốn một lần tính toàn bộ loại trừ, nhất định phải có tinh thông thủy thuộc tính công pháp đạo hữu xuất thủ, công lực càng sâu càng tốt. Đáng tiếc, dưới mắt cũng rất khó tìm đến dạng này đại cao thủ. Nguyên bản thiên diệu tiên tử là thích hợp nhất, tu luyện chính là chính tông huyền âm công pháp, đường đường đại tu sĩ, nếu như nguyện ý xuất thủ, ninh khinh nữ thể nội nhiệt độc, rất dễ dàng loại trừ. Đáng tiếc, thiên diệu tiên tử bây giờ ngay tại Kim Châu thành bế quan, kiệt lực khôi phục tu vi của mình. Không có ninh khinh ngữ cũng bắt đầu trầm mặc chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu. Tại này nháy mắt ở giữa, nàng đã đem nhạc tây địa khu Nguyên Anh kỳ đồng đạo trong đầu qua một lần, ngược lại là có không ít người tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, nhưng phần lớn thiên về ma đạo mà lại hỗn tạp không thuần. Từ bọn hắn xuất thủ, thực tế quá không đáng tin cậy. Tiêu phàm tay phải vừa nhấc một đạo xanh mênh mang dòng nước, bỗng nhiên tại trong lòng bàn tay của hắn nổi lên, biến ảo ra các loại khác biệt hình dạng, như là lưu động phỉ thúy, mỹ lệ dị thường. Một cỗ tinh thuần đến cực điểm thủy linh lực, tại trong mật thất tràn ngập ra. Thật là tinh thuần thủy linh lực, Ninh khinh nữ lấy làm kinh hãi, nghi ngờ nói, thế nhưng là, nếu như thiếp thân không có nhìn lầm, tiêu đạo hiểu bản mệnh công pháp, cũng không phải là thủy thuộc tính. Tựa như là thổ thuộc tính thần thông, đường hoàng chính đại, thâm trầm nặng nề. Chủ tu thổ thuộc tính thần thông, kiêm tu thủy thuộc tính thần thông, ngược lại cũng có thể nói còn nghe được. Nhưng kiêm tu thủy thuộc tính thần thông tinh thuần như thế, hiện tại quả là quá mức chút. Một chút có được thủy linh căn thiên tài tu sĩ, chuyên tu thủy thuộc tính công pháp, cuối cùng cả đời, cũng chưa chắc thấy có thể đạt tới tiêu phàm dạng này tinh thuần trình độ. Tiêu phàm cười cười, nói, thủy thuộc tính công pháp xác thực không là tại hạ bản mệnh công pháp, lấy tại hạ hiện tại công lực, phải vì ninh tông chủ loại trừ nhiệt độc, hơi nghi ngờ không đủ. Ta mời một vị giúp đỡ đến tương trợ nói, Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, mèo đen bắn ra, đảo mắt hóa thành một tên áo đen váy đen xinh xắn thiếu nữ. A, à, là Hắc Lân. Trần Dương lập tức vừa mừng vừa sợ, hoan hô lên. Trước kia tại chỉ thủy xem thời điểm, Hắc Lân cơ hồ là tất cả mọi người yêu nhất. Tiêu Phàm bên người mỗi nữ hài đều cùng Hắc Lân quan hệ vô cùng tốt, thỉnh thoảng cho nàng chuẩn bị cho tốt ăn, thay đổi biện pháp đùa nàng vui vẻ. Chỉ là rốt cuộc không nghĩ tới, Hắc Lân bây giờ đã đột phá bình cảnh trở thành có thể so với nhân loại nguyên anh tu sĩ hóa hình linh thú. Tại bên ngoài thời điểm, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, Trần Dương không tiện nói gì, bây giờ gặp lại Hắc Lân, tự nhiên là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tố tố tỉ tỉ, Hắc Lân cười hì hì tiến lên, cầm Trần Dương tay, xinh xắn như hoa, tốt không hoan hỉ. Hắc Lân, người thật lợi hại, tiến bộ thật nhanh Trần Dương đánh giá sau khi biến hóa, hồn nhiên mỹ lệ, dáng người ngạo nhân mèo thiếu nữ, vừa cao hứng lại dẫn điểm ghen tuông nói cái này nên là nhiều hạnh phúc a à. suốt ngày bồi tiếp tiêu phàm không nói còn tiến dai phải nhanh như vậy thậm chí sau tiêu phàm mình tiến dai tốc độ còn muốn càng khủng bố hơn tố tố tỉ tỉ đừng đỏ mắt a à. về sau ngươi cùng chủ nhân mỗi ngày cùng một chỗ tiến bộ cũng sẽ rất nhanh tiểu hắc miêu không có chút nào xảo trá nói chuyện một điểm bất quá đầu óc tiêu phàm vừa cười vừa nói hắc lân chúng ta chậm một chút ôn chuyện ninh tông chủ bên trong nhiệt độc chúng ta nhất định phải hợp lực đem nhiệt độc bước đi ra cái này quỳ thủy chi lực, liền từ ngươi đến trưởng khống tốt hắc lân mang theo quỳ thủy thánh linh thật mắt mặc kỳ lân huyết mạch, lại thôn vệ ly giao nội đan, kiêm hữu ly hôn cùng thanh giao huyết mạch, đối thủy thuộc tính thần thông trưởng khống, không thể coi thường, dù coi như là tiêu phàm cùng nàng một so, đều có vẻ không bằng. Tốt, hắc lân liên tục gật đầu, ninh tông chủ, tại hạ đã nói trước, cái này nhiệt độc 10 điểm cổ quái, bằng vào ta cùng hắc lân hợp lực, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Vạn vừa xảy tay, chẳng những nhiệt độc không cách nào loại trừ, mà lại sẽ lưu lại rất nghiêm trọng di chứng, phải chăng cần trị liệu, mời Ninh Tông chủ tự hành quyết đoán Ninh khinh ngữ liền cười, lạnh nhạt nói, tiêu đạo hiếu, người cảm thấy ta còn có lựa chọn nào khác a à? Lúc này, khôi phục nhanh chóng công lực chính là tất nhiên lựa chọn, dù coi như có phong hiểm, cũng không lo được. Rất tốt, kia chúng ta lập tức bắt đầu, sớm một ngày loại trừ nhiệt độc, liền sớm một ngày khôi phục sau nửa canh giờ, trong mật thất đã bố trí xong đơn giản pháp trận, pháp trận trong ương, ninh khinh ngữ xinh đẹp nhưng đứng thẳng toàn thân ngân quang lóng lánh, 54 chỗ đại huyệt bên trên, đều đều cắm một viên dài vài tất liễu diệp phi đao. Tiêu phàm cùng hắc lân sóng vai đứng chung một chỗ, nam trưởng lão cùng Trần Dương tại mật thất một góc, khẩn trương nhìn chăm chú lên bên này nhất cử nhất động. Hắc lân, người phải nhớ kỹ, quỳ thủy chi lực, nhất định phải đồng thời quán chú mà vào, 54 chỗ đại huyệt, mỗi một chỗ quỳ thủy chi lực, đều phải nặng nhẹ nhất trí, không thể phát sinh bất luận cái gì sai lầm, hiểu chưa? Tiêu phàm đối hắc lân nói. Hắc Lân nhẹ gật đầu, lộ ra lòng tin 10 phần, nâng tay phải lên thật dài xanh thẳm ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve tay trái trên của tay trắng chữ vật vòng tay. Ngập nước lam mang hiện lên, bốn cỗ cao mấy thước nước khôi lỗi, đồng thời bị triệu hoán đi ra, cùng Hắc Lân một đạo, chiếm cứ trận pháp xung quanh ngũ hành phương vị. Những này nước khôi lỗi toàn thân trên dưới đều có thanh thủy không ngừng theo chuyển động tuần hoàn động, nhìn qua phản phất như là từng cái từ thanh thuần nước suối tạo thành huyến tượng, mỹ diệu dị thường, tản ra cực kỳ mê người như mộng ảo quang trạch. Tiêu phàm miệng hơi mở, một viên đồng dạng xanh minh mang hạt châu bắn ra, đảo mắt hóa thành một viên nắm đấm lớn tiểu nhân màu lam viên châu, quang mang bắn ra bốn phía, ẩn chứa trong đó thủy linh lực, tinh thuần về phần cực điểm, chính là tiêu phàm luyện hóa về sau ly thủy long châu. Ninh khinh ngữ thấy viên này ly thủy long châu, không khỏi âm thầm thở vào một cái, nguyên bản còn treo lấy một trái tim, rốt cục bình yên xuống tới. Nàng mặc dù không biết đây là giao long bản mệnh long châu, nhưng tinh thuần như thế thủy linh lực, lại nhất định có thể loại trừ rơi trong cơ thể nàng nhiệt độc. Hắc Lân nâng tay khẽ vẫy, viên kia ly thủy long châu liền thẳng bay tới, dừng ở Ninh Khinh Ngữ đỉnh đầu hơn một trượng chỗ, xoay chậm chậm, tinh thuần thủy linh lực không ngừng hướng ngoại tràn đầy mà ra. Sau một lát, toàn bộ mật thất đều bị thanh thuần thủy linh lực hoàn toàn bao phủ nó hạ. Tật, Tiêu Phàm tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, quát khẽ một tiếng. Hắc Lân cùng bốn cỗ nước khôi lỗi, đồng thời một dương hai tay, mười mấy đạo tinh thuần thủy linh lực đồng thời rót vào ninh khinh ngữ đỉnh đầu ly thủy long châu bên trong vốn đã quang hoa lấp lánh ly thủy long châu càng là chiếu sáng rạng rỡ chiếu rọi phải cả gian mật thất đều xanh minh mang cực kỳ mỹ lệ phút chốc mấy chục đạo xanh minh mang quang trạch từ ly thủy long châu mặt ngoài bắn ra mà ra đồng thời đánh chúng ninh khinh ngữ thể đồng hồ 54 mai liễu diệp phi đao ninh khinh ngữ không khỏi toàn thân chấn động biên bối răng bỗng nhiên cắn chặt song nghi nhào lên tựa hồ ngay tại chịu đựng một loại nào đó cực độ đau đớn. Ly thủy long châu xoay chầm chập, tinh thuần thủy linh lực, không ngừng hướng ninh khinh ngữ thể nội quán chú mà đi. Hắc lân chỉ có hóa hình sơ kỳ tu vi, bốn cỗ nước khôi lối càng là chỉ tương đương với kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn, nguyên bản không đủ để loại trừ ninh khinh ngữ thể nội nhiệt độc, nhưng trải qua ly thủy long châu tịnh hóa cùng phóng đại, lại là miễn cưỡng đủ. Theo thời gian chuyển rời, ninh khinh ngữ trên mặt đau đớn chi sắc dần dần chậm lại, Tiêu Phàm sắc mặt lại càng ngày càng là nặng nề, gấp nhìn chằm chằm bị thủy linh lực hoàn toàn bao phủ Ninh Khinh Ngữ, toàn bộ tinh thần đề phòng như lâm đại địch. Cũng không biết trôi qua bao lâu thời điểm, vốn đã lộ ra 10 điểm nhẹ nhõm Ninh Khinh Ngữ bỗng nhiên một tiếng thấp giọng hô, sắc mặt bỗng nhiên trở nên phi thường thống khổ, ấn đường chỗ hồng quang ẩn hiện, một đoàn đỏ thắm sương mù, bỗng nhiên từ nơi đó bắn ra, tại không bên trong một cái xoay quanh, liền muốn kích xạ mà đi. Trốn chỗ nào, sớm đã trận địa sẵn sàng tiêu phàm một tiếng gào to. Hai tay kết ấn, một đạo trừ vòng xoáy màu đỏ lượn vòng mà lên, trong khoảnh khắc liền đem đoàn kia đỏ thắm xương mù bao phủ trong đó. Kia vòng xoáy hấp lực cực kỳ to lớn, vô luận đỏ thắm xương mù dẫy rụi như thế nào, đều không làm nên chuyện gì, đảo mắt liền bị hút trở về, tiến vào tiêu phàm bảo trong tay áo. Không thấy bóng dáng, tại Càn Khôn đỉnh cường đại không gian chi lực tác dụng dưới, chỉ là một sợi nhiệt độc, còn muốn đào tẩu, tự nhiên là tuyệt đối không thể. Loại này nhiệt độc có chút kỳ lạ, tiêu phàm chưa bao giờ thấy qua, thậm chí ngay cả nam cực y kinh phía trên đều chưa từng từng có ghi chép. Tiêu phàm rất hoài nghi cùng thất dạ giới tương quan, thương khung núi thế giới ngầm những ma thú kia, lúc đầu chỉ là phổ thông yêu thú, là bị ma khí đồng hóa về sau, mới hóa thành ma thú. Bây giờ đột nhiên bộc phát thú chiều, xông ra lệ thú sơn mạch, chủ động hướng xung quanh nhân loại xâm chiếm, nhất định phát sinh cực kỳ dị thường tình hình. Có lẽ, ninh khinh ngữ bên trong loại này nhiệt độc, chính là trực tiếp tới từ thất dạ giới cần phải hảo hảo nghiên cứu một phen, bằng không, chưa tới đối phó ma thú chiến tranh, liền sẽ trở nên 10 điểm bị động. Cái này đoàn đỏ thắm xương ngủ mỗi lần bị tiêu phàm lấy đi. Hắc lân cũng biết đã đại công cáo thành, lúc này cùng bốn cỗ nước khôi lỗi đồng thời thu tay lại, tiêu phàm miệng hơi mở, đem ly thủy long châu một ngụm nuốt trở lại trong bụng. Nhìn xem đây hết thảy, ninh khinh ngữ nam trưởng lão hai người lại kinh lại đeo. Cái này hậu sinh chẳng những tu vi cao thâm, chiến lực cường hãn. Còn người mang nhiều như vậy trọng bảo, may mắn thiên thai tông khai thác chính xác sách lược, không có đối địch với hắn. Bằng không mà nói, thật đúng là vô cùng nguy hiểm. Không nói những cái khác, tiêu phàm như quả không ngoài tay, ninh khinh ngữ liền vô cùng phiền phức. Nhiều tà tiêu đạo hữu ninh khinh ngữ chỉnh đốn trang phục làm lễ, nghiêm nghị nói. Tiêu phàm khách khí hoàn lễ, nói, ninh tông chủ không cần như thế, tố tố tại tông chủ môn hạ mấy chục năm, nhận mông tông chủ yêu mến có thừa, tiêu mỗ cảm kích khôn cùng một chút việc nhỏ không cần phải nói ninh khinh ngữ mỉm cười nói tố tố là đệ tử của ta ta đối nàng ký thác kỳ vọng hy vọng tương lai nàng có thể đem thiên thai tông phát dương quang đại tiêu đạo hữu vì thế cảm tạ ta coi là thật nhận lấy thì ngại lời nói được khách khí nhưng rất rõ ràng lẫn nhau ở giữa khoảng cách kéo gần thêm không ít lập tức tiêu phàm lại vì nam trưởng lão bắt mạch nam trưởng lão thương thế cũng có chút nặng nề nhưng ở tiêu phàm trong mắt lại chỉ là bình thường lúc này lấy ra chữa thương bên trên cùng đan dược cho Nam trưởng lão ăn vào. y thánh điều phối đan dược, tự nhiên không tầm thường, Nam trưởng lão sau khi ăn vào, hiệu quả nhanh chóng, lập tức liền cảm giác dễ chịu rất nhiều, tất nhiên là mừng rỡ dị thường, nói rất nhiều cảm tạ ngôn từ. Ninh tông chủ, mà thú công thành tình hình, đến cùng là như thế nào? Chốc lát, Tiêu Phàm hỏi, hắn bây giờ như là đã được đề cử vì Nhạc Tây quốc chi chủ, mà Diễm Thành mắt dưới lập tức liền phải đối mặt vấn đề giống như trước, đương nhiên phải dự làm chuẩn bị. Ninh khinh ngữ nhíu mày nói, những ma thú này tới 10 điểm đột nhiên, cơ hồ là mấy tháng ở giữa, liền chiếm cứ toàn bộ lệ thú sơn mạch. Đương nhiên, có lẽ thời gian khả năng càng dài, lệ thú sơn mạch ở trung tâm là cấm địa, cụ thể tình hình chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Sau đó, số lớn ma thú liền đột nhiên xông phá lệ thú hoang nguyên cấm chế, trực tiếp hướng thiên thai tông khởi xướng tiến công. Cũng trách ta nhóm quá bất cẩn, thời gian thái bình trôi qua lâu, ai cũng không có nghĩ đến cái này ngay cả hộ thành đại trận cũng không kịp toàn diện mở ra liền bị ma thú công phá thành trì kinh lịch một phen khổ chiến mới có số ít người xông ra vây quanh đại đa số người đều táng thân thú vẫn cao dai ma thú rất nhiều sao tiêu phàm lại hỏi luận đến đối phó ma thú đang ngồi đám người lại không có người so hắn càng thêm kinh nghiệm phong phú đê giai ma thú cố nhiên cũng rất đáng ghét nhưng cao giai ma thú mới có thể đối bọn hắn loại này đẳng cấp tu sĩ tạo thành chân chính uy hiếp ninh khinh ngữ lắc đầu nói cao dài ma thú cũng không quá nhiều, chính là trong đó một loại ba thủ quái thú, cấp bậc mặc dù không tính quá cao, lại cực kỳ am hiểu hợp kích chi thuật, mà lại trong máu ẩn chứa kịch độc. Trên người ta loại này nhiệt độc, đoán chừng chính là từ những cái kia ba thủ quái thú trong máu nhiễm phải. Loại này ba thủ quái thú, nếu như vài đầu hợp lại cùng nhau, đủ để cùng cao một cấp đối thủ đánh cái lực lượng ngang nhau tiêu phàm trong đầu, lập tức hiện ra tam thủ ma lang bộ dáng. Bất quá, có vẻ như thế giới ngầm lão ma sói, cũng không có có biểu hiện ra am hiểu hợp kích năng lực. đương nhiên, đầu kia tam thủ ma lang chính là hóa hình hậu kỳ đại cao thủ, tung hoành vô địch, lại cần gì hợp kích chi thuật. tại thành chỉ bị công phá về sau, quý phái còn có thể chạy ra cái này rất nhiều đệ tử, đủ thấy ngày bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện, ninh khinh ngữ nói, nhận được đạo hữu quá khen, này chủ yếu là nhờ vào bỉ tông kiếm trận. đạo hữu có lẽ có chỗ không biết, thiên thai tông là kiếm tu. chúng ta rưỡi kim kiếm trận mặc dù uy lực không tính quá mạnh lại thắng đang bố trí thuận tiện, linh hoạt đa dạng. Mặc kệ là ba người năm người, hay là mấy chục hơn trăm người, đều có thể trong thời gian cực ngắn bố thành kiếm trận. Không ít đệ tử chính là kịp thời bố thành kiếm trận, mới giết ra khỏi trùng vây tiêu phàm lập tức mừng rỡ, nói, ninh tông chủ, không biết quý tông duệ kim kiếm trận. Có thể hay không tại nhất thời bên trong truyền thụ cho người bên ngoài. Ninh khinh nữ lấy làm kinh hãi, bất quá lập tức liền hiểu được, hỏi ngược lại, tiêu đạo hữu chỉ ý, là muốn đem rợi kim kiếm trận truyền thụ cho ma diễm thành cái khác đồng đạo. Đúng vậy, những tông môn khác đồng đạo không phải kiếm tu, muốn hoàn toàn học được rợi kim kiếm trận, tự nhiên khả năng không lớn. Nhưng đã rợi kim kiếm trận có dạng này đặc điểm, như vậy đem bên trong đơn giản nhất một chút phương pháp truyền thụ cho bọn hắn, quan trọng trước mắt, liền có thể chống rỗng tăng cường sức chiến đấu, có lẽ có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Ninh Tông Chủ, thời kỳ phi thường, còn xin đừng nên câu nệ tại thiên kiến bẻ phái chúng ta thực lực tổng hợp mỗi tăng cường một phân, phần thắng liền tăng lớn một phân. Chỉ có bảo trụ ma diễm thành, mọi người mới có sinh lộ bằng không mà nói, người thiên thai tông cũng vô pháp may mắn còn sống sót. Thân là đứng đầu một phái, Ninh khinh Ngữ cũng là vô cùng có quyết đoán tính tình, suy nghĩ một chút, liền là nhẹ gật đầu. Nói, tốt, liền theo đạo hữu lời nói, minh chủ chi lệnh, ta cùng tự nhiên nghiêm túc tuân theo không lầm tiêu phàm mỉm cười gật đầu. Cái này nhạc Tây Quốc chi chủ, cố nhiên chỉ là cái lâm thời danh hiệu. Nhưng muốn đánh bại ma thú, giữ vững ma diễm thành. Minh chủ uy phong, lại là át không thể thiếu. Có lệnh không được, khiến đi không ngừng, kia là thất bại điểm báo trước. Sớm làm rời đi, tránh khỏi ở đây mất mặt xấu hổ. Tiêu phàm đặt quyết tâm, tiếp xuống chính là toàn diện chỉnh hợp ma diễm thành chiến lực, thời khắc tất yếu, thậm chí không tiếc lấy đầu người lập uy. Vô luận như thế nào, đã chống đỡ bộ này gánh nặng, liền muốn đánh tốt một trận lập tức tiêu phàm cùng ninh khinh nữ nam trưởng lão thương nghị hồi lâu mắt thấy bóng đêm càng thâm mới đứng dậy tiến khách sau đó cùng trần dương tay nắm đi tiến vào một gian bố trí thanh nhã hoa mai phun trào khuê các đây là trần dương phòng ngủ tiêu phàm ta biết ngươi khẳng định sẽ đến ta liền biết trần dương nắm chặt tay của hắn ngửa đầu nhìn xem hắn cái mũi nhỏ vểnh lên rất là kiêu ngạo khi xa rời hiên ám toán thời điểm trần dương kinh sợ chi dư đầu một cái liền nghĩ đến tiêu phàm sẽ đến cứu nàng mặc dù tiêu phàm ở nơi nào nàng cũng không biết, nhưng mà lại kiên định không thay đổi mà tin tưởng, tại nàng nguy nan nhất thời điểm, tiêu phàm nhất định sẽ xuất hiện. Sau đó, mộng tưởng liền thành thật, tiêu phàm thật phi tướng quân từ trên trời giáng xuống, quét ngang hết thảy địch nhân. Sẽ không có gì so cái này càng làm cho nữ hài tử kiêu ngạo. Tiêu phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng đen nhánh tóc, mặt mũi tràn đầy yêu thương chi ý. Trần Dương liền vòng lấy eo của hắn, đầy đặn mà đầy co giãn thân thể mềm mại, chăm chú rúc vào trong ngực của hắn, càng ôm càng chặt, phảng phất muốn đem mình toàn bộ đều dung nhập vào tiêu phàm thể nội, lại không xa rời nhau. Tiêu đạo hiếu, tố tố chưa ngưng kết nguyên anh, bảo trì tấm thân xử nữ, đối nàng rất trọng yếu. Ngay tại động tình thời khắc, tiêu phàm bên tai liền vang lên ninh khinh ngữ trước khi chia tay, cho hắn truyền âm. Rất hiển nhiên, ninh khinh ngữ phi thường lo lắng, bọn hắn cử biệt trùng phùng, sẽ cầm giữ không được, phát sinh chút gì. Nhưng tuần linh thể thiếu nữ, tại ngưng kết nguyên anh trước đó, bảo vệ chặt nguyên âm chi thể, cực kỳ quan trọng. Một khi phá qua, tất nhiên sẽ liên lụy tiến độ. Tố tố, ta đưa người cái lễ vật đi. Vừa nghĩ đến đây, tiêu phàm lập tức đem mình nội tâm dục niệm ép xuống, nhẹ nhàng đẩy ra Trần Dương, khẽ cười nói. Lễ vật gì, Trần Dương còn có chút mơ mơ màng màng. Tiêu phàm xoay tay một cái, một cái màu vàng tiểu hồ lô nổi lên. Rồi kim chi bảo, không cùng tiêu phàm mở miệng, Trần Dương mơ hồ hai mắt bỗng nhiên chừng phải tròn căng, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Tiêu Phàm liền cười, Trần Dương kim linh thể, quả nhiên đối hết thảy kim thuộc tính bảo vật cực kỳ mẫn cảm. Cái này hồ lô màu vàng, là hắn từ Âu Dương Uy nơi đó đạt được chiến lợi phẩm, cả công lẫn thủ, là một kiện hiếm thấy trí bảo, mà lại là thuần túy kim thuộc tính pháp bảo. Kỳ quái là, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không có từ trong tay hắn thu hồi đi, cứ như vậy thành Tiêu Phàm vật trong bàn tay. Trần Dương dưới mắt chỉ có trong kim đan kỳ tu vi, dù nhưng đã đến trung kỳ đỉnh phong, tùy thời có khả năng đặt chân hậu kỳ, nhưng ở ma thú sắp công thành quan trọng quan khẩu, tu vi như vậy hay là quá thấp, không đủ để tự vệ. Tiêu phàm sợ mình đến lúc đó không rảnh bận tâm nàng, liền không chút do dự đem món pháp bảo này lấy ra, giao cho nàng. Tin tưởng lấy Trần Dương rưỡi kim chi thể, có thể mức độ lớn nhất phát huy cái này rưỡi kim chi bảo huy năng. Bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ, hoặc là cấp 9 ma thú, quả quyết không phải là đối thủ. Đứng tại cao cao địch trên lầu, nhìn bên ngoài thành minh mông vô bờ ma thú đại quân, tiêu phàm song nghi, có chút nhau. Tại hắn trở thành nhạc Tây Quốc tu chân đạo đại minh chủ về sau 3 tháng, ma thú đại quân rốt cục đẩy đi vào ma diễm thành hạ. Cái này 3 tháng, tiêu phàm bề bộn nhiều việc bề bộn nhiều việc. Hắc ma vương sau khi chết, thái cốc chủ lập tức tuyên bố vu linh cốc độc lập, từ hắc ma giáo phân ra ngoài, lập thế lực khác chuyện này không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào hắc ma giáo tân nhiệm cha giáo chủ cùng đỗ trưởng lão đều đối này không có ý kiến lúc trước hắc ma giáo chính là cưỡng ép chiếm đoạt phu linh cốc thái cốc chủ không dám phản kháng bây giờ hắc ma vương thân tử đạo tiêu thái cốc chủ nơi nào còn sẽ có điều kiêng kỵ gì huống chi là tiêu phàm đáp ứng đối vị này đơn đả độc đấu trước mặt mọi người diệt sát hắc ma vương cường nhân chín đại ma tông thủ lĩnh đều biểu thị thần phục Chính là bởi vì tiêu phàm không có khả năng trường kỳ tại nhạc Tây Quốc tiếp tục chờ đợi, mới khiến những này ma đạo tu sĩ cấp cao càng thêm không dám công nhiên kháng cự tiêu phàm. Tiêu phàm cùng giữa bọn hắn, nhưng không có hương hỏa chi tình, càng sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Thật muốn gây kinh hắn, trở tay liền đem ngươi diệt. Ngay sau đó, chính là tiêu phàm đối trong thành thế lực lớn chỉnh hợp. Một đám người ô hợp, là vô luận như thế nào đều thủ không được ma diễm thành. Bất quá ba tháng thực tế quá ngắn, dù coi như tiêu phàm không ngủ không nghỉ, toàn lực ứng phó, cũng vẻn vẹn chỉ là hoàn thành sơ bộ nhất chỉnh hợp, để cho không lẫn nhau lệ thuộc chín cỗ thế lực, miến cưỡng có thể làm được nhất trí đối ngoại, miễn cưỡng biết tại ma thú công thành thời điểm, chức trách của mình là cái gì. Nếu như không phải là bởi vì sợ hãi không chỗ có thể đi, sợ hãi ăn nhờ ở đậu, trong thành này tu sĩ, chỉ ít sẽ chạy mất hơn phân nửa. Cùng toa ma giới địa phương khác khá lớn thành thị đồng dạng, ma diễm thành cũng chia làm nội thành cùng ngoại thành ngoại thành ở lại chính là người bình thường tu sĩ toàn bộ ở tại nội thành nhưng là nội thành kỳ thật cũng vẫn là có không ít phàm người sinh sống ma diễm thành tu sĩ số lượng xa xa không đủ để lấp đầy như thế lớn một tòa thành trì chỉ bất quá tu sĩ chiếm cứ địa bàn phải thật lớn vượt qua phàm nhân dù sao tu luyện là cần linh mạch trèo trống có đôi khi một tên nguyên anh tu sĩ thậm chí muốn độc chiếm mấy trăm bên trong sơn lâm biết được ma thú công thành rất sớm trước kia ngoại thành phàm nhân liền bắt đầu đào mệnh số ít đạt được cho phép, rút đến nội thành, đa số chỉ có thể riêng phần mình chạy trốn. Nếu như là giữa các tu sĩ thảo phạt lẫn nhau, phàm nhân không cần đào mệnh. Bình thường đến nói, người tu chân sẽ không vô duyên vô cớ tàn sát phàm nhân, tại tu chân giới, đây là quy định bất thành văn, rất ít có người tu chân làm trái loại quy định này. Nhưng ma thú lại là ngoại lệ, đê dai ma thú vô tri vô biết, chỉ biết giết chóc. Thôn phệ, những nơi đi qua, chó gà không tha. Trước đó vài ngày, tiêu phàm tự mình xâm nhập điều tra qua phàm là ma thú chiếm cứ địa phương đều đều là ma khí trùng thiên tất cả yêu thú cùng nhân loại đều tuyệt tích không phải bỏ trốn mất dạng chính là thành ma thú trong bụng thức ăn ngon ma diễm thành tường thành cao tới mấy chục trượng cái này tại phàm tục thế giới là khó có thể tưởng tượng cao độ cũng hoàn toàn không có dạng này tất yếu nhân loại quân đội không có khả năng công được dưới dạng này hùng vĩ thành trì nhưng đối với tu sĩ cùng không ít ma thú đến nói cao mấy chục trượng tường thành Thật không được cái gì phòng hộ tác dụng. Cho nên ma diễm thành tường thành đều là dùng đặc thù vật liệu kiến tạo mà thành, tứ phía trên tường thành đều khắc họa đếm không hết phù văn, cùng hộ thành đại trận hô ứng lẫn nhau. Không có trận pháp cùng phù văn gia trì, dạng này tường thành, cơ hồ ngay cả ma thú một lần tiến công đều ngăn cản không nổi. Nhất là một chút tinh thông thổ thuộc tính thần thông ma thú, có thể dễ dàng mà xuyên thấu tường thành, công vào thành bên trong. Hộ thành đại trận mở ra mấy thành uy lực, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại, hỏi đứng ở bên cạnh hàn áo bảo đen thiếu niên cha giáo chủ bận biểu tức nói, tạm thời mở ra năm thành. Ngay từ đầu, mà thú khẳng định đều là thăm dò tính công kích, không chắc chắn tất cả át chủ bài đều để lộ trước đó, mà diễm thành là hắc ma giáo lãnh địa, cả tòa thành chỉ phòng vệ thủ đoạn, đều là hắc ma giáo an bài. Bất quá cái này hộ thành đại trận, đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng bắt đầu dùng qua, từ khi nhiều năm trước đem nhạc Tây Quốc tất cả chính đạo tông môn chen đi ra, liền lại không từng phát sinh lớn chiến sự, hộ thành đại trận loại này thôn vệ linh thạch quái thú, không có việc gì ai biết lái khải lấy chơi vui. Cái này ba tháng, áo bảo đen thiếu niên đối tiêu phàm hết sức phối hợp, cưỡng ép ngăn chặn trong giáo đối tiêu phàm phản đối cùng cừu hận cảm xúc. Đây cũng là bất đắc dĩ, cho tới bây giờ, tính mạng của hắn vẫn như cũ bóp tại tiêu phàm trong tay. Đang cho hắn giải khai cấm chế trước đó, tiêu phàm không chút khách khí ở trong cơ thể hắn dưới mới cấm chế. Tiêu phàm minh bạch nói cho hắn, nếu như hắn toàn lực phối hợp mình, kia liền không sao, mà lại tiêu phàm cũng sẽ toàn lực ủng hộ hắn đảm nhiệm hắc ma dạy một chút chủ. Cùng đánh lui ma thú tiến công, tiêu phàm rời đi ma diễm thành trước đó, tự sẽ cho hắn giải cấm. Tại tiêu phàm mà nói, đây cũng là lần đầu sử dụng loại thủ đoạn này. Cái này thực sự đại đại vi phạm tiêu chân nhân thường ngày tác phong làm việc thế mà cần nhờ uy hiếp đến khống chế người khác, đây là tiêu phàm A. Chỉ bất quá vì đại cục suy nghĩ, cũng không thể không thanh ra thủ đoạn như vậy. Thánh nhân nói, sự cấp tòng quyền, nếu như không thể có chỗ hiệu quả trưởng khống hắc ma giáo giữ vững ma diễm thành liền thành một câu nói suông vì thủ thành áo bào đen thiếu niên cũng là tận hết sức lực rất hiển nhiên nếu như ma diễm thành bị ma thú phá hủy hắc ma giáo lập tức liền mất đi căn cơ trở thành cây không dễ nước không nguồn hắn giáo chủ này làm còn có cái gì tư vị tiêu phàm khẽ vuốt cằm không nói gì nữa hắn tự mình điều tra qua ma diễm thành hộ thành đại trận nguyên thủy bản vẽ đối hộ thành đại trận uy lực biết sơ lược rất rõ ràng cái này hộ thành đại trận nếu như toàn lực thúc đẩy, phát huy ra 12 phân uy năng, chính là gì chờ kinh người. Nhằm vào ma thú thăm dò tính công kích, năm thành uy lực hẳn là đủ rồi. Ma thú đại quân phô thiên cái địa, đi ở phía trước, là một đoàn da dày thịt béo cửa thú, thân cao tới 3-4 trượng, đầu mọc một sừng, nhìn qua cùng tê giác giống nhau đến mấy phần, nhưng càng thêm cực đại tráng kiện, hai mắt đỏ bừng, mấy vạn con cửa thú mỗi hướng về phía trước bước tiến một bước, đại địa liền ầm vang vang vọng một tiếng. Tại những này độc giác cửa thú sau lưng thì là từng đám sói xanh. Tiêu phàm tại thế giới dưới lòng đất thấy nhiều nhất ma thú. Lại sau này thì là minh mông vô bờ thành quần kết đội mãng xà, dài đến hơn 10 trường, ngũ thải ban lan, xem xét phía dưới, khiến người toàn thân đều nổi da gà lên. Số lượng mặc dù to lớn nhưng trên thân lộ ra linh lực ba động lại 10 điểm yếu ớt đều là chút cực kỳ đê dai ma thú. Không hề nghi ngờ đây đều là chút pháo hôi, xua đuổi những này đê dai ma thú sung phong một cái là vì thăm dò trong thành hư thực, thứ hai thì là phải lượng lớn tiêu hao hộ thành đại trận uy năng. Chỉ cần ma thú tại tiến công, hộ thành đại trận liền không thể quan bế, nhất định phải thời thời khắc khắc mở ra. Mỗi thời mỗi khắc tiêu hao linh thạch, đều là một cái khiến người khó có thể tưởng tượng con số khủng bố. Đối với mấy cái này dùng làm pháo hôi đê dai ma thú, tiêu phàm không có hứng thú gì. Đối phó những này xuẩn vật, thậm chí đều không dùng đến tu sĩ xuất thủ, thủ vệ tại trên tường thành đại lượng phàm nhân giáp sĩ, liền có thể chống cự được. Đương nhiên, những phàm nhân này giáp sĩ, điều khiển chính là trải qua đặc biệt gia trì quân giới, đối phó cao giai ma thú cố nhiên không dùng được, đối dạng này cấp bậc cực thấp ma thú, lại vẫn rất có hiệu quả. Tiêu phàm ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, không có nhìn thấy phi hành ma thú, nhưng theo Ninh khinh Ngữ nói, trong ma thú đại quân có không ít không quân, lúc trước tấn công thiên thai thành, những này phi hành ma thú liền lên rất trọng yếu tác dụng. Cao giai ma thú cũng là biết phi hành thuật, tường thành đối bọn chúng mà nói, không có tác dụng. Xem ra ma thú không có ý định đang thử thăm dò giai đoạn xuất động không chung bộ đội. Bất kể nói thế nào, phi hành số lượng của ma thú vẫn tương đối thiếu, thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, vận khởi thiên nhãn thần thông, nháy mắt xuyên thấu từng tầng từng tầng màu đen ma vụ, nhìn thấy cực xa chỗ. Tại hát sắc ma vụ chỗ sâu, ẩn ẩn có một đoàn phi hành ma thú giấu kín trong đó một đầu dương cánh đạt mấy chục trượng chim ma khổng lồ trên lưng, đón gió đứng vững một tên hung hãn lão niên nam tử, trong mắt hung sáng nóng lánh. Nhìn qua, tên này lão niên nam tử cùng nhân loại tu sĩ không khác, nhưng cái cổ bên cạnh lại rõ ràng thêm ra hai cái đầu. Hai viên đầu sói, mặt xanh nanh vàng, giữ tợn vô so, rõ ràng là một đầu tam thủ ma lang, là hắn, tiêu phàm hai mắt có chút híp mắt một chút, vậy mà là người quen biết cũ, tại thương khung núi thế giới ngầm, Tiêu Phàm cùng cái này lão ma sói gặp qua không chỉ một mặt. Tại Man Hoang chi địa gặp trắng muốt khô lâu khổ thành chủ, tại Nhạc Tây quốc lại nhìn thấy Tam thủ Ma Lang, không hề nghi ngờ, thế giới ngầm đã dốc toàn bộ lực lượng. Đầu này Tam thủ Ma Lang, thế nhưng là hóa hình hậu kỳ cảnh giới, có thể so với nhân loại hậu kỳ đại tu sĩ siêu cấp cao thủ. Mặc dù lão ma sói thần thông tựa hồ là hơi kém tại chấn Nhạc thần quân, nhưng đó là bởi vì song phương tu luyện chủ công pháp vừa vặn tương khắc, lão ma sói mới khuất tại Hạ Phong lại cũng không có nghĩa là tam thủ ma lang bản thân thực lực kém cỏi. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm chiến thắng qua mấy tên trung kỳ tu sĩ, cũng chiến thắng qua tương đương với nguyên anh trung kỳ tiêu chuẩn quỷ đạo tu sĩ. Tỷ như Hắc Ma Vương, cùng huyết ma trùng hợp ngẫu nhiên thể về sau, thậm chí thẳng tới nguyên anh trung kỳ trạng thái đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào hậu kỳ cảnh giới. Như thường hay là chết tại Tiêu Phàm trong tay, nhưng mà Tiêu Phàm vô cùng rõ ràng, hậu kỳ đại tu sĩ là một loại cực đặc thù tình hình. Hậu kỳ đại tu sĩ cùng trung kỳ giữa các tu sĩ, tranh lệch tuyệt không chỉ chỉ là đơn giản một cái tiểu cảnh giới, mà là đối thiên địa đại đạo hoàn toàn khác biệt lĩnh ngộ. Cho tới bây giờ, tiêu phàm chỗ thấy qua mỗi một vị hậu kỳ đại tu sĩ, đều cường đại dị thường, gần như không thể chiến thắng. Huống chi, mà thú cùng yêu thú đột phá hóa hình kỳ về sau, có được không dưới nhân loại linh trí, lại còn có so với nhân loại cường hoành được nhiều nhục thân, trên lý luận muốn so cùng giai nhân loại tu sĩ càng mạnh ba phân thế cục so tiêu phàm dự liệu càng thêm nghiêm trọng. Tam thủ ma lang bên người một trái một phải đứng vững hai tên sinh sắn mỹ nữ, nhọn lỗ tai lông xù, mang theo rõ ràng ma thú khí tức, rất hiển nhiên hóa hình còn chưa đủ hoàn toàn. Đột nhiên, hai tay chắp sau lưng tam thủ ma lang hừ lạnh một tiếng, ở giữa viên kia nhân loại trên đầu, trong hai mắt hào quang tỏa sáng, đâm xuyên trùng điệp ma vụ, hướng ma diễm thành đầu thẳng bắn đi. Tiêu phàm giật mình, bận biểu tức thu thiên nhãn thần thông. Phụ thân, hai tên xinh xắn ma thú mỹ nữ đồng loạt hỏi. Tam thủ ma lang lạnh cười nói, có người đang nhìn trộm ta, đoán chừng là tu luyện thiên nhãn loại hình thần thông hai tên ma thú mỹ nữ nhẹ gật đầu, cũng lơ đến, hỏi, phụ thân, có thể bắt đầu tiến công đi. Lão ma sói gật đầu mạnh một cái, trên mặt hiện lên một vòng cực kỳ lăng lệ sát khí. Ô một cái cực kỳ trầm muộn tiếng kèn, tại đàn thú chỗ sâu vang lên. Cùng lúc đó, một đạo ánh lửa sáng ngời, phóng lên tận trời, ở giữa không trung nổ tung, tỏa ra cực kỳ diễm lệ hào quang. Nguyên vốn là có chút không yên tĩnh đàn thú, đột nhiên huyên ồn ào lên, mấy vạn con tê giác trạng cửa thú, đồng loạt ngửa đầu gầm thét, như là chân trời quay lại đây vô số kinh lôi, chấn động đến trong thành quân coi giữ trong lòng thùng thùng rung động, đều hãi nhiên biến sắc. Ngồi cưỡi tại ở giữa một đầu cự thú trên lưng hình người ma thú, đứng người lên, cao cao đem trường đao trong tay giơ lên. Người này không hề nghi ngờ chính là tiền tuyến thống binh quan tê giác trạng cửa thú bắt đầu gia tăng tốc độ bắt đầu chạy, trong lúc nhất thời tiếng gáy cuồn cuộn, toàn bộ đại địa đều đang không ngừng chấn động. Mấy vạn con cửa thú, càng chạy càng nhanh, cuồng phong gào thét, bụi đất đầy trời. Rất nhanh, ngoại thành những cái kia thấp bé dân cư, liền bị liên nguyên liên nguyên phá hủy. Cũng may ở tại ngoại thành phàm nhân, sớm đã rút lui, ngược lại là không có người nào viên thương vong. Tiêu phàm nhắm lại hai mắt, tiếp cận những này chen chúc mà tới cửa thú. Hiển nhiên càng ngày càng gần, Tiêu Phàm giơ tay phải lên, nhẹ nhàng hướng phía trước vung lên. Áo bào đen thiếu niên trọng trọng gật đầu, ngón tay búng một cái, một đạo sáng tỏ diễm hỏa, cũng tại đầu tường phóng lên tận trời, bỗng nhiên nổ bể ra đến, lộng lẫy dị thường. Nguyên bản không có một ai trên tường thành, bỗng nhiên nhô ra đến vô số đầu người, từng chương to lớn sàng nỏ, lộ ra diện mục giữ tợn. Đây vốn là phàm nhân quân đội sử dụng sàng nỏ, bất quá trải qua ma diễm thành bên trong luyện khí sự uy lực gia trì, vô luận là tầm bắn hay là tên nỏ lực sát thương, đều cùng trước kia không thể so sánh nổi. Mặc dù không có thể dùng để đối phó cao dai ma thú, nhưng đối phó đê dai ma thú lại miễn cưỡng đủ. Mà lại phàm nhân quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, nhân số đông đảo, từ bọn hắn tới đối phó trước hết nhất những này thăm dò tính công kích ma thú, không có gì thích hợp bằng. Phóng, đầu tường quan chỉ huy, trong tay giơ cao tiểu hồng kỳ mãnh hướng xuống vung lên. Ông hưu dây cung vang vọng, mấy ngàn chi dài đến hai trượng, to như tay em bé cự hình tên nỏ, đồng loạt từ đầu tường bắn ra ngoài. Những này tên nỏ mũi tên đen nhánh tỏa sáng, rất rõ ràng ngâm kịch độc. Bình thường đến nói, cự hình sàng nỏ tại chính xác bên trên cũng không xuất sắc, loại này kinh khủng vũ khí vốn cũng không phải là dùng để chính xác điểm xạ. Tại thế giới nhân loại, mặc kệ là nhiều môn dũng mãnh võ tướng, đều chịu không được sàng nỏ một tiếng. Loại này cự hình tên nỏ, tại thế giới người phàm, bình thường dùng tới đối phó thiết giáp kỵ binh hạng nặng mấy chục tấm sàng nỏ tề xạ là đủ phá hư kỵ binh hạng nặng công kích đội ngũ. Lúc đầu loại này sàng nỏ tầm sát thương ước chừng tại một 000 bước tả hữu trải qua tu chân giới luyện khí sư gia trì, trọn vẹn gia tăng đến bốn 000 bước. Tê giác ma thú mục tiêu thực tế quá lớn, cơ hồ hoàn toàn khỏi phải nhắm chuẩn, lập tức liền vang lên kinh thiên động địa cuồng hống thanh âm, mấy trăm đầu cự hình ma thú chúng tên. Sắc bén tên nỏ tùy tiện xé mở bọn chúng ra dày, xuyên qua thân thể, sau đó ẩm vang nổ bể ra đến, cả đầu ma thú đều nổ phấn thân toái cốt. Không có bắn chúng cự hình ma thú đại bộ phận phân tên nhỏ. Cũng lăng không nổ tung, giấy lên lửa lớn rừng rực. Rất nhanh, tường thành bên ngoài một áng lửa, thiêu đến đỏ rừng rực. Chiếu đỏ chân trời, phát xạ xong tên nỏ về sau, các chiến sĩ luống cuống tay chân rảo động cơ quát. Chuẩn bị cho sàng nỏ lắp đặt viên thứ hai tên nỏ. Một đám người loại chiến sĩ người khoác trọng giáp, tay cầm so sánh tiểu nhân nỏ cơ, nện bước chỉnh tề bộ pháp, đi tới lỗ châu mai trước đó. Phóng, trong tay quan chỉ huy tiểu hồng kỳ lại cua múa, những này đơn binh điều khiển nỏ cơ, tầm bắn bên trên so sàng nỏ liền muốn gần phải nhiều, dù coi như trải qua tu chân luyện khí sư gia trì, cũng chỉ có thể bắn tới 2.000 bước có hơn. Đồng thời cái này là cực hạn tầm bắn, không phải tầm sát thương. Bất quá lúc này phát xạ đơn binh nỏ cơ, nguyên vốn cũng không phải là muốn trực tiếp sát thương ma thú. Mười mấy chục ngàn nhánh tên nỏ bắn ra ngoài, lần lượt bạo tạc, lập tức đem ngoài thành đốt thành một cái biển lửa. Lập tức, cự thú liền từ trong biển lửa vọt ra, thiêu đến sức đầu mẻ chán, toàn thân dầu chân tất ba rung động, phát ra thống khổ không chịu nổi cuồng hống thanh âm. Nhưng những này cự thú sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, dù coi như toàn thân dục hỏa, cũng vẫn như cú cuồng hống, anh dũng hướng tường thành vọt tới. Những này làm pháo hôi ma thú, vô chi vô biết, chỉ biết chiến đấu, giết chóc, đến chết mới thôi. Lúc này, sàng nỏ cũng đã sắp xếp gọn mũi tên, lại đến một lần tề xạ. Lần này khoảng cách gần được nhiều, chính xác tự nhiên càng tốt, không sai biệt lắm có 2.000 đầu cự thú chết tại nỏ dưới tên. Nhưng tương đối cự thú mấy vạn con tổng lượng đến nói, dạng này tử thương hoàn toàn không đáng kể. Phóng, nhóm thứ hai đơn binh tên nỏ phát xạ, trước mắt thủ vệ đầu tường nhóm này phàm nhân quân đội, đều đều là binh đoàn tinh nhuệ, nghiêm chỉnh huấn luyện, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, thấy phổ thông tên nỏ đối phó không được cự thú, không đợi quan chỉ huy mệnh lệnh, liền tự động tự giác tập trung tên nỏ hỏa lực, công kích xông vào trước nhất bên cạnh cự thú. Mấy chục mai tên nỏ đồng thời bắn trúng một đầu cự thú, lại đồng thời nổ bể ra đến, dù là cự thú cực kỳ tráng kiệt, da dày thịt béo, cũng ngăn cản không nổi. Trong ngọn lửa, lại có số lớn cự thú phấn thân toái cốt. Bất quá cự thú số lượng thực tế quá nhiều, bắn giết chung quy chỉ là số ít. Oanh con thứ nhất cự thú vào tới dưới thành, trùng điệp va chạm ở trên tường thành. Ma Diễm Thành không có sông Hộ Thành, làm một người tu chân tụ cư thành trì, sông Hộ Thành là không cần thiết. Tại tu sĩ tương hỗ công phạt bên trong, coi như sông Hộ Thành rộng chừng mấy trăm trượng, đó cũng là không hề có tác dụng. Dù cho là cấp thấp nhất luyện khí kỳ tu sĩ, cũng có thể tùy tiện bay qua sông Hộ Thành, thẳng tới dưới tường thành. ầm ầm ngay sau đó, liên tiếp cự thú đâm vào trên tường thành. Cả mặt tường thành đều tại ầm vang lay động, đầu tường quân coi giữ không khỏi hãi nhiên biến sắc. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, thấy rõ ràng. Cự thú cái này thuần túy là tính chất tự sát công kích, mỗi một đầu xông lại cự thú đều là dốc hết toàn lực, gia tốc gia tốc lại gia tốc, không có chút nào lùi bước chỉ ý, va chạm ở trên tường thành, lập tức toàn thân bạo liệt, hóa thành từng đoàn từng đoàn huyết vụ, từng mảng lớn thịt nát cùng máu tươi văng khắp nơi. Những này thịt nát cùng máu tươi một bắn lên tường thành, lập tức xương mù nổi lên, tựa hồ ẩn chứa mãnh liệt tính ăn mòn, trên tường thành phù văn cấp tốc lấp lánh, thậm chí ngay cả toàn bộ hộ thành đại trận đều tải ông ông tác hưởng, trong nháy mắt này linh lực tiêu hao tăng lên gấp bội dầm 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 càng nhiều cửa thú đụng vào trên tường thành áo bào đen thiếu niên sắc mặt hơi đổi một chút lập tức quay đầu phân phó nói hộ thành đại trận lại nhiều mở hai thành uy lực tuân mệnh một tên hắc ma giáo kim đan đệ tử lập tức kho người lĩnh mệnh trong tay bay lên một chương vạn bên trong phù truyền lệnh đi đang chỉ huy người dưới nghiêm lệnh đầu tường quân coi giữ vẫn như cũ duy trì nghiêm khắc chiến đấu trận hình đều đâu vào đấy nhét vào tên nhỏ lại từng đợt từng đợt bắn đi ra cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện phi hành ma thú thành trì trên không là an toàn những này tính chất tự sát ma thú đối cao cứ mấy chục trượng tường thành chi đỉnh bọn hắn đến nói không cấu thành mặc cho hạ uy uy hiếp bọn hắn làm chỉ cần giết chóc cự thú về sau là càng nhiều sói xanh thú những ma thú này ngoại hình cùng phổ thông sói xanh không sai biệt nhiều hình thể hơi lớn chút so sánh với cự thú đương nhiên phải mạnh mẽ được nhiều chỉ bất qua số lượng thực tế quá nhiều lít nha lít nhít chen thành một đoàn Muốn trốn tránh xê dịch, cũng không có bao nhiêu không gian. Tại đầu tường dày đặc tên nỏ đã kích phía dưới, chưa đến gần tường thành, liền đã xuất hiện đại lượng tử thương. Cùng cử hình ma thú đồng dạng, đây cũng là pháo hôi. Sói xanh thú hoàn toàn không để ý chết sống, bốc lên đầu tường như mưa to chút xuống tên nỏ, anh dũng hướng về phía trước. Tiếp cận tường thành về sau, bọn chúng không giống cử thú đồng dạng va chạm tường thành, tự sát thân vong, mà là rỗi ra cường kiện tứ chi, tóm chặt lấy tường thành, mau lẹ đi lên leo lên những này sói xanh thú, vậy mà đều là leo lên hảo thủ, dù coi như tường thành 10 điểm bóng loáng, cũng ngăn không được bọn chúng. Từ xa nhìn lại, vô số sói xanh thú liền chẳng khác nào kiến hôi, leo lên ở trên tường thành, liều mạng đi lên leo lên. Trong chốc lát, liền leo đến tường thành trung đoạn, giết, theo cái này âm thanh hét lớn, trơn bóng trên tường thành, bỗng nhiên xuất hiện vô số hình tứ phương lỗ nhỏ, từng cây sắc bén trường mâu, từ tường thành bên trong thẳng đâm mà ra, thật sâu đâm tiến vào sói xanh thú trong bụng sói xanh thú thê lương rú thảm, máu tươi tiến biểu ra. Tường thành bên trong cũng vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Cái này là phàm nhân giáp sĩ bị sói xanh thú huyết dịch tung tóe đến về sau phát ra kêu thảm. Ma thú cùng yêu thú khác biệt, thú huyết mang theo cực mạnh tính ăn mòn. Nhân loại giáp sĩ thiết giáp đối ma thú thú huyết không có chút nào kháng cự chi lực, một khi nhiễm, lập tức liền bị thực xuyên, da chóc thịt bong, sâu đủ thấy xương. Ngắn ngủi hai canh giờ trôi qua, ngoài thành đã thây nằm khắp nơi, Vô số ma thú hải cốt đổ dạp tại dưới tường thành, thú huyết chảy xuôi, cực kỳ gây mũi. Trong thành nhân loại giáp sĩ cũng xuất hiện không ít thương vong, cũng may hộ thành đại trận vòng bảo hộ không có phá, thủ thành phương thương vong xa xa ít hơn so với ma thú thương vong. Vô số sói xanh thú bị diệt sát về sau, thành quần kết đội cự mãng bắt đầu xuất hiện tại dưới tường thành. Những này cự mãng tiến công hình thức, cùng tê giác cự thú cùng sói xanh thú không kém bao nhiêu, cũng là làm pháo hôi sử dụng bất quá trong đó hình thể đặc biệt cực đại rõ ràng cùng cái khác đồng loại có khác biệt số ít cự mãng trên thân đã mang theo nhất định linh lực ba động mặc dù cực kỳ yếu ớt chỉ tương đương với nhân loại luyện khí kỳ tu sĩ nhưng trung quy đã không giống bình thường loại này cự mãng năng lực phòng ngự càng mạnh cự ly xa tên nỏ đả kích đối bọn chúng cơ bản không dùng được tên nỏ bắn tại nó trên người chúng thường thường sẽ trượt xuống một bên không cách nào tạo thành chân chính tổn thương tại dày đặc tên nỏ đả kích phía dưới hay là có không ít cự mãng vào tới tường thành dưới chân, bắt đầu leo lên ở trên tường thành, uốn lượn hướng lên. Không ít trên thân có linh lực ba động cự mãng, chống đỡ có người ở loại giáp sĩ công kích, trực tiếp leo đến tường thành đỉnh, mở ra miệng rộng, tê tê phun ra nọc độc, hộ thành đại trận nhạt lồng ánh sáng màu đỏ lập tức hồng mang lóa mắt, bị nọc độc phun đến địa phương, rõ ràng xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Chỉ mở ra mấy thành uy lực hộ thành đại trận, chỉ có phòng hộ chi lực, không có công kích chi năng. Bất quá vì cái này khu khu đê dai ma thú, hộ thành đại trận không đến mức muốn tiến một bước tăng lớn uy lực, bởi như vậy tiêu hao linh thạch quá nhiều. Mặc dù nói sinh tử chi chiến, chắc chắn sẽ không so đo linh thạch hao phí, lại nhất định phải cân nhắc lâu dài kiên trì. Phổ thông linh thạch cấp thấp nhưng trèo trống không được hộ thành đại trận, tiêu hao đều là linh thạch cấp trung. Một khi linh thạch hao hết, hộ thành đại trận mất đi hiệu lực, đó chính là thành phá đi lúc. Audio điện tử võ tấn bền xử lý bọn chúng, tiêu phàm liếc những này cự mãng một chút, lạnh nhạt nói. Thật, áo bào đen thiếu niên đáp ứng một tiếng, lập tức truyền lệnh xuống. Phút chốc, trong thành thổi lên ô ô kèn lệnh, từng đội từng đội tu sĩ ngự khí mà lên, trên thân đeo lấy lệnh bài, chỉnh tề xuyên qua hộ thành đại trận lồng ánh sáng, chia ra hướng na chút cự mãng đánh tới. Những tu sĩ này phần lớn chỉ có luyện khí kỳ tu vi, trong đó xen lẫn số ít chút cơ kỳ tu sĩ, rõ ràng là thủ lĩnh, riêng phần mình xuất lĩnh một đội cấp thấp tu sĩ nghênh địch. Đây cũng là đã sớm tổ chức tốt lắm, ba tháng, cũng vẫn là có thể hoàn thành chút sự tình. Chính yếu nhất kỳ thật chính là chỉnh hợp các tông môn bên trong đệ tử cấp thấp, cùng tổ chức hải lượng phàm nhân quân đội nghênh địch. Về phần kim đan hậu kỳ trở lên tu sĩ, số lượng cứ như vậy nhiều, mà lại từng cái kinh nghiệm phong phú, khôn khéo lão đạo, không cần đến làm sao chỉnh hợp, tự nhiên có thể phát huy ra sức chiến đấu tới. Lần này xông ra hộ thành đại trận nghinh chiến cấp thấp tu sĩ, ước chừng 2.000 chi chúng, đối những cái kia cử mãng cũng không có có số lượng bên trên ưu thế, nhưng trải qua nhất định huấn luyện đoàn đội tác chiến, hiệu suất rõ ràng muốn vượt qua từng người tự chiến ma thú, mọi người đã sớm định tốt mục tiêu, một đội tu sĩ 6 người, từ một tên trúc cơ kỳ tu sĩ xuất lính, chuyên môn công kích một con cử mãng. cự mãng cố nhiên ra dày thịt béo, nhưng cũng chỉ tương đương với luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp tiêu chuẩn, đồng thời bị 6 tên luyện khí kỳ tu sĩ vây công lại thêm một tên trúc cơ kỳ tu sĩ lược trận, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, trong khoảnh khắc liền bị diệt sát. Chỉ bất quá cự mãng sau khi chết, vẩy ra thịt nát cùng huyết dịch, hay là đối hộ thành đại trận lồng ánh sáng tạo thành lại một lần nữa công kích. Không bao lâu, leo lên tại hộ thành lồng ánh sáng phía trên cự mãng liền bị diệt sát hơn phân nửa. Trong thành phàm nhân quân sĩ lớn tiếng reo hò, âm thanh dung thiên địa. Những cái kia cấp thấp tu sĩ rất là phấn chấn, sĩ khí tăng vọt. Xa xa trong hắc vụ, cự trên lưng chim, lão ma sói trên mặt không có chút rung động nào phía trước thảm liệt giết chóc không có cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đứng tại hắn phía bên phải nữ nhi nói phụ thân mang trên mặt trưng cầu nhan sắc ừm lão ma sói không lên tiếng chốc lát mới khẽ gật đầu một cái thú nữ ngón tay búng một cái một đạo hỏa quang bắn ra phát ra bén nhọn tiếng rít phút chốc phía chân trời xa xôi xuất hiện từng đạo hắc tuyến đồng thời càng ngày càng thô dần dần mọi người thấy rõ ràng, nguyên lai like là từng đầu phi cầm. Lít nha lít nhít, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Trong khoảnh khắc, ma chim liền đến ma diễm thành trên không, oa oa kêu, cực kỳ chói tai. Những này ma chim cùng đoàn người ngày bình thường thấy qua giống chim không giống, hai mắt đỏ bừng, lộ ra vô tận điên cuồng chi ý. Đa số trên thân đều không có linh lực ba động, chỉ là một chút bị ma hóa phổ thông phi cầm, nhưng số lượng nhiều, nhưng lại làm kẻ khác nhìn mà phát khiếp đừng để bọn chúng tiếp cận vòng bảo hộ tại không trung giải quyết bọn chúng tiêu phàm không chút do so dự cho áo bảo đen thiếu niên ra lệnh chỉ là ma thú đại quân lần thứ nhất xuất động phi hành bộ đội không hề nghi ngờ cũng là chút pháo hôi là nghĩ tiếp lấy ma thú mục nát máu ý đồ lớn diện tích ô nhiễm ăn mòn ma diễm thành hộ thành đại trận cho dù ai cũng biết chỉ cần hộ thành đại trận vừa vỡ ma diễm thành liền rốt cuộc thủ không được số lượng của ma thú vượt xa ma diễm thành người thủ vệ số lượng liền đơn binh năng lực tác chiến mà nói, nhân loại bình thường giáp sĩ, càng thêm không phải bình thường ma thú đối thủ. Ma thú mục nát máu nhất là lợi hại, cho dù chết, cũng có thể kéo lên mấy cái đệm lưng. Vâng, áo bảo đen thiếu niên kho người lĩnh mệnh, phía sau hắn hắc ma giáo đệ tử chấp sự lập tức truyền ra hiệu lệnh. Lập tức trong thành vang lên lần nữa trầm muộn tiếng ô ô, kèn lệnh vang lên, càng nhiều luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ tại trúc cơ kỳ tiền bối xuất lĩnh dưới, xông ra ma diễm thành, điều khiển lấy phi hành pháp khí, nhao nhao hướng giữa không trung nghinh kích đi lên, khoảnh khắc liền cùng ma chim đấu làm một đoàn. Lần này, nhân loại tu sĩ lại là ở vào về số lượng tuyệt đối thế yếu. Cũng may đa số ma chim trên thân đều không có linh lực ba động, xa xa không phải nhân loại tu sĩ đối thủ, vừa giao thủ một cái, liền nhao nhao bị diệt sát. Nhưng rất nhanh, nhân loại tu sĩ liền xuất hiện thương vong, đa số đều là bởi vì bị ma chim mục nát máu tươi đến, lập tức liền ra chóc thịt bong, khí tức hôi thối làm người ta ngửi thấy mà phát ói tu sĩ cùng ma chim thi thể từ không trung nhau nhao rơi xuống như là như hạt mưa lại bị hộ thành lồng ánh sáng bắn ra dạng này thương vong sớm nằm trong dự liệu tiêu phàm cũng là sắc mặt bình tĩnh muốn giữ vững ma diễm thành hy sinh là không thể tránh được chỉ bất quá vòng thứ nhất chém giết liền thảm liệt như vậy vẫn có chút vượt quá tiêu phàm ngoài ý liệu xem ra cùng ma thú tác chiến tình hình lại từ khác biệt trọn vẹn hai canh giờ trôi qua đầy trời ma chim rốt cuộc tiêu diệt hầu như không còn cấp thấp tu sĩ thương vong cũng không ít, trở lại trong thành, nhao nhao nuốt vào đan dược chữa thương. Nhằm vào ma thú mục nát máu, tiêu phàm chế biến đặc biệt dược vật, hiệu quả trị liệu so sánh với các tông môn tự hành chế biến dược vật phải tốt hơn nhiều. Nhưng ma thú tiến công, nhưng lại chưa đình chỉ. Phụ thân, như thế nào? Hắc phụ chỗ sâu, cự trên lưng chim, đứng tại lão ma sói bên phải tai sói thú nữ hỏi, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Lão ma sói hừ một tiếng, nói, tòa thành trì này chiến lực, tự nhiên so thiên thai thành mạnh hơn một chút, nhưng chủ yếu chướng ngại, như trước vẫn là bọn hắn hộ thành đại trận. Hộ thành đại trận không phá, chúng tiểu nhân vào không được, thành chi liền lấy không xuống đứng tại lão ma sói tay trái, dáng người hơi có vẻ thon thả tai sói thú nữ nói, phụ thân, theo nữ nhi nhìn, cái này hộ thành đại trận uy lực cũng chỉ bình thường, làm gì lãng phí cái này rất nhiều binh sĩ tính mệnh, không bằng ta cùng tự thân xuất mã giải quyết bọn hắn là xong. Nhạc Tây Quốc thực lực, chúng ta cũng không phải không biết tất cả cao dai ma thú đồng loạt xuất động liệu tất hộ thành đại trận cũng ngăn cản không nổi lão ma sói lắc đầu nói người quá coi thường cái này hộ thành đại trận cho tới bây giờ hộ thành đại trận đều là chỉ thủ không công nếu thật là chúng ta thân tự sát đi hộ thành đại trận nhất định toàn lực mở ra đến lúc đó phía chúng ta muốn ứng đối trong thành tu sĩ cấp cao một bên muốn ứng đối hộ thành đại trận thế nhưng là đại đại bất lợi mặc dù như thế có gì phải sợ trong thành có thể có mấy cái tu sĩ cấp cao. Nhạc Tây Quốc Chín Đại Ma Tông, tổng cộng cũng nhiều như vậy người, Kim Đan Hậu Kỳ trở lên tu vi, đếm tới đếm lui đều sẽ không vượt qua 100 người. Chúng ta toàn bộ xuất mã, đánh bại bọn hắn cũng không uổng phí bao nhiêu khí lực thon thả thú nữ khinh thường nói. Hắc hắc, người chỉ tính toán Nhạc Tây Quốc Chín Đại Ma Tông nhân thủ, Quý Minh Quốc cùng Nhạc Tây Địa Khu Quốc gia khác nhân thủ, người nhưng không có tính toán ở bên trong. Muốn công phá tòa thành trì này, chúng ta có là biện pháp, Tại sao phải liều mạng? Bên phải tương đối đầy đặn thú nữ nói, phụ thân nói rất có lý, những này đê giai thú tộc, tử thương một chút tính được cái gì? Không cần thiết cùng những cái kia nhân loại tu sĩ cứng đối cứng. Nói cho cùng, chúng ta cũng chỉ là đi tiền chạc, như thế liều chết, đối với chúng ta không có chỗ tốt. Nếu thật là thất dạ giới đại quân giết tới, chúng ta lại đem thực lực đều liều sạch, đến lúc đó nơi nào còn có chúng ta nói chuyện phần. Cũng không nên làm mướn không công, đánh xuống ma diễm thành, toàn diện chiếm cứ nhạc Tây Quốc, có như thế cái ván cầu là được. Nếu thật là cùng toàn bộ nhạc Tây địa khu tu chân giới là địch, thực lực của chúng ta còn kém xa lắc lão ma sói khé vuốt cằm, nói, đứa bé được chiều chuộng nói rất có lý, hay là ổn đánh ổn đâm tốt tay trái thon thả thú nữ hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Bên phải đầy đặn thú nữ khanh khách một tiếng, ngón tay búng một cái, một đạo nghìn dặm phù phát ra, thoảng qua yên tĩnh một lát ma thú đại quân lại huyên náo, bắt đầu mới một đợt công kích, ma diễm thành lần nữa lâm vào trong khổ chiến. Dạng này quy mô công phòng chiến, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể gặp rốt cuộc, đánh chính là mấy tháng 10 điểm bình thường, thậm chí đánh mấy năm mười mấy năm mấy chục năm cũng không tính là hiếm lạ. Năm đó giao diện đại chiến, mấy cái giao diện trùng điệp, trọn vẹn đánh hơn mấy trăm năm, nếu không phải vô cực thiên tôn hoành không xuất thế, liên tiếp đánh bại giới diện khác rất nhiều đại năng chi sĩ, chỉ sợ chiến hỏa còn đem tiếp tục. Sau một tháng, công phòng chiến vẫn còn tiếp tục, tiêu phàm đứng tại địch trên lầu, song nghi cao lại. Lần này, đứng ở bên cạnh hắn trừ áo bảo đen thiếu niên, còn có ninh khinh ngữ. Những ma thú này, thật đúng là không về không, giống như mãi mãi cũng giết không hết như. Áo bảo đen thiếu niên không chịu được phàn nàn nói. Một tháng qua, ma thú ở ngoài thành vứt xuống vô số thi thể, toàn bộ ngoại thành, sớm đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, khắp nơi đều chất đầy thi thể của ma thú, xú khí huân thiên nhưng như cũng chưa thể công phá ma diễm thành hộ thành đại trận, mảnh bàn về đến, cho ma diễm thành tạo thành tổn thương cũng cũng không hề nghiêm trọng, chỉ tổn thất một chút cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân quân đội. Nhưng tiêu phàm cùng nhân vật đầu não trong lòng lại chịu nặng. Bởi vì, ma diễm thành dự trữ không đủ, trải qua một tháng kịch liệt tiêu hao, đã có chút khẩn trương. Lần này ma thú bỗng nhiên tứ ngược, hoàn toàn vượt quá đoàn người ngoài ý liệu, Thái Bình lâu ngày, toàn bộ nhạc Tây Quốc đều không có đánh lớn cầm chuẩn bị, chiến tranh dự trữ không đủ chính hợp tình hợp lý ma thú sử dụng thú biển chiến thuật chưa hề đình chỉ qua tiến công hộ thành đại trận đã mở ra đến chín thành cơ hồ tất cả phòng ngự uy lực đều mở ra chỉ còn lại có cuối cùng ba thành công kích uy năng còn đè ép không nhúc nhích linh thạch tiêu hao đã đến cực kỳ khủng bố tình trạng không bao lâu liền muốn hướng các tông môn phân chia tu sĩ cấp cao còn tốt cơ hội ra tay không nhiều còn tính là nghỉ ngơi dưỡng sức nhưng đại lượng cấp thấp tu sĩ một tháng qua đều không thế nào nghỉ ngơi thể lực bên trên tiêu hao nghiêm trọng chiến lực ngay tại một chút xíu hạ xuống mà ma thú tựa hồ còn làm nhẹ nhàng cứ theo đà này không bao lâu ma diễm thành liền sẽ bị kéo đổ ninh khinh ngữ nhẹ nói cha giáo chủ không cần lo lắng chúng ta không phải một mình phấn chiến trong một tháng này quý minh quốc viện quân đã xuất động hai lần công kích ma thú đại quân cánh đại đại làm dịu ma diễm thành áp lực tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu chậm rãi nói đánh đánh lâu dài ta ngược lại là cũng không lo lắng. Hiện tại không chỉ có quý minh quốc viện quân, quốc gia khác viện quân cũng ngay tại chạy tới. Đây là đại sự, bọn hắn sẽ không bỏ mặc. Một khi hình thành vây kín, ma thú lại nhiều cũng chống đỡ không nổi nhạc tây địa khu mặc dù vắng vẻ, tất cả quốc gia liên hợp lại đối phó những ma thú này hay là thưa tha có thừa, chỉ là quốc gia khác viện quân muốn tập kết chạy đến còn cần một quãng thời gian. Ta lo lắng chính là ma thú những ngày này công kích đều là đang lặp lại bọn chúng tựa hồ còn có tuyệt chiêu không có xuất ra. Tiêu phàm lời còn chưa dứt, một trận một ngạt đến cực điểm thanh âm, liền âm âm địa chấn vang lên, toàn bộ đại địa phảng phất đều đang run rẩy. Đó là vật gì? Rất nhanh, liền có người lên tiếng kinh hô, trên cổng thành ánh mắt mọi người, đều hướng cùng một cái phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ma thú đại quân chỗ sâu hắc vụ bỗng nhiên hướng hai bên lăn lột, sóng phân sóng mở, một đầu cự hình mãng xà, từ hắc vụ bên trong hiện thân mà ra, không ngừng đang không chung vung vẩy vặn vẹo. Còn cự mãng này chừng dài 50, 60 trượng, cần phải mấy người ôm hết mới có thể phạm vi nó phẩm chất. So sánh với lúc trước công thành những cái kia cự mãng đều muốn cự lớn, không thể nghi ngờ là mãng xà bên trong vương giả. Dù là tất cả mọi người kiến thức rộng rãi, lại cũng chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như vậy mãng xà. Ngay cả Tiêu Phàm sắc mặt đều biến đổi, Thiên Nhãn thần thông phía dưới, hắn thấy hết sức rõ ràng, cái này kỳ thật cũng không phải là một con mãng xà. Không đúng không đúng, đây không phải rắn không phải mãng xà. Đây là, đây là một đầu xúc tu, rất nhanh, bên cạnh hắn không ít người cũng đều thấy rõ ràng. Thân là tu sĩ cấp cao, tai mắt trì thông, hơn xa thường nhân, dù coi như không có tu luyện qua thiên nhãn thần thông, cũng có thể thấy rõ ràng. Đầu này mãng xà, thực tế quá hiếu động, ở giữa không chung không ngừng vung vẩy vặn vẹo, không có một khắc an bình, cùng bình thường mãng xà tình trạng, khác nhau rất lớn. Nhìn kỹ lại, vậy mà là một đầu cùng mãng xà giống nhau y hệt màu vàng sẫm xúc tu đây mới là tiêu phàm vì chi biến sắc nguyên nhân, một đầu xúc tu, đã dài đến 50-60 trượng số ôm phẩm chất, kia đầu quái thú này bản thể, đến cùng đến cỡ nào to lớn. Ở trung thổ giới, dù cho là trong truyền thuyết Bắc Hải cự yêu, cũng xa xa không đạt được trình độ như vậy. Vậy vẫn là truyền thuyết thần thoại mà thôi, bây giờ quái thú này, hách nhưng đã ra hiện tại trước mắt của hắn. Một trận trầm muộn gào thét thanh âm, từ trong hắc vụ truyền ra, chấn động đến từng đoàn lớn hắc vụ không ngừng cuồn cuộn như là muốn sôi trào. Quái thú thân thể, cuối cùng từ hắc vụ bên trong hiển lộ ra. Chỉ thấy đầu quái thú này thân thể, như là một cái viên thịt, chừng một dài 200 trượng chậm rãi từ hắc vụ bên trong chuyển ra, hành động cực kỳ chậm chạp. Từ xa nhìn lại, chính là một cái nhúc nhích màu vàng sậm núi thịt, thấy không rõ tai mũi miệng lưỡi ở nơi nào. Cái này núi thịt trên lưng, mọc ra sáu con to lớn xúc tu, chính là tiêu phàm bọn hắn vừa mới nhìn đến. Cái này núi thịt chỉ thấy to lớn, lại cũng không như thế nào hung ác, mà là để người nhìn 10 điểm buồn nôn. Tiêu phàm thần niệm chi lực tụ tập, hướng về phía trước nhô ra. Nguyên bản phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thần niệm chi lực không cách nào điều tra khoảng cách xa như vậy, nhưng tiêu phàm thần niệm mạnh. Xa tại tầm thường cùng giai tu sĩ phía trên, nhất là từ triệu thiên khuê nơi đó đạt được vô cực thái thanh quyết về sau, mấy tháng này tiêu phàm tranh thủ lúc rảnh rỗi, cũng tu luyện mấy lần, mặc dù thời gian không dài. Mà ở thái thanh hoa linh đan phối hợp phía dưới, đối thần niệm chi lực cường hóa cũng có chút ít ích lợi không biết là trùng hợp hay là nguyên nhân khác vô cực thái thanh quyết cùng thái thanh hoa linh đan thế mà phối hợp phải không chê vào đâu được giống như bọn chúng nguyên bản là đồng nguyên tu chân giới rất nhiều công pháp đều có nguyên bộ đan dược dạng này tại lúc tu luyện có thể làm ít công to dưới mắt quái thú cứ việc cách đến rất xa tiêu phàm thần niệm chi lực ngưng tụ thành đầu xa xa nhô ra vẫn có thể miễn cưỡng cảm ứng được cái này cự hình quái thú, trên thân lộ ra không dưới cấp 9 ma thú linh lực ba động. Mặc dù nói, cấp 9 ma thú vẻn vẹn chỉ tương đương với nhân loại kim đan hậu kỳ tu sĩ, đối với bây giờ tiêu phàm mà nói, hoàn toàn không tính là gì. Nhưng quái thú này khổng lồ như thế, cùng phổ thông cấp 9 ma thú khác nhau rất lớn. Ma thú thủ lĩnh giờ phút này đem quái thú này đưa đến công thành tuyến đầu, tất hữu dụng ý. Ngay sau đó, trên trăm đầu cự hình ma thú, ra bây giờ trách thú hai bên, những này cự hình ma thú, hình dạng như là bò rừng, cao tới hơn 10 trượng, thân dài vượt qua 20 trượng, cùng cái khác ma thú tương đối mà nói, tự nhiên cũng có thể xưng to lớn vô so, nhưng đứng ở quái thú bên người, lại có vẻ 10 điểm miểu tiểu, không chút nào thu hút. Tiêu phạm ánh mắt, rơi vào những này bò rừng cự thú trên lưng, chỉ thấy những này cự thú trên lưng đều trở đi một cái viên cầu sắp xếp đồ vật, đen nhánh, không rõ ràng đến cùng là cái gì. Sau đó, từng đội từng đội giữ tợn mãnh ác ma thú, lại từ hắc vụ bên trong rong ruổi mà ra đem quái thú cùng trăm dư đầu cự hình ma thú đoàn đoàn bao vây những ma thú này nhiều đến mấy chục ngàn cứ việc hình thể cùng ma thú bình thường không sai biệt lắm lại rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện đội ngũ chỉnh tề tiến thối có thứ tự nhìn một cái mà biết chính là là ma thú đại quân chân chính tinh nhuệ mấy chục ngàn tinh nhuệ ma thú ở quái thú cùng cự hình ma thú bốn phía bao quanh tập kết không hề nghi ngờ là vì bảo hộ bọn chúng từ cái trận thế này đến xem không thể nghi ngờ xúc tu quái thú cùng cự hình ma thú mới là công thành chủ lực. Giữ lẫn nhau hơn một tháng thời gian, ma thú rốt cục nhịn không được, sử xuất bọn chúng đòn sát thủ. Bọn chúng nghĩ muốn như thế nào, tiêu phàm bên người tu sĩ cấp cao, cũng nhao nhao nghị luận lên. Còn không có cùng đoàn người nghị luận ra kết quả, ma thú công kích liền bắt đầu. Chỉ thấy xúc tu quái thú rũi ra một đầu to lớn xúc tu, từ bên người bò rừng cự thú trên lưng, đem kia đen xỉ viên cầu tóm lấy, xúc tu bỗng nhiên vung mạnh, kia đường kính mấy trượng đen xỉ viên cầu tựa như đồng xuất thân như đạn pháo, vẽ ra trên không trung một đạo màu đen vết tích, gào thét lên hướng ma diễm thành phóng tới. Quái thú này vậy mà là một môn siêu cấp pháo. Tự nhiên, bây giờ ma diễm thành nhiều người như vậy, trong đó chân chính biết cái gì gọi là pháo, chỉ có tiêu phàm cùng Trần Dương. Oanh, đen xỉ viên cầu đập ầm ầm bên trong ma diễm thành hộ thành lồng ánh sáng. Toàn bộ hộ thành lồng ánh sáng đều nhún nhảy một chút. Hỏng bét, có người lên tiếng kinh hô, lấy viên này viên cầu lớn nhỏ đủ để đánh giá ra nó phân lượng không nhẹ nặng như vậy đồ vật bị quái thú từ địa phương xa như vậy ném qua đến to lớn động năng thúc đẩy phía dưới hộ thành lồng ánh sáng rất khó chống cự được bị nó một kích xuyên thấu chính là đương nhiên nhưng mà sự thật lại một lần nữa vượt quá mọi người dự kiến ba một tiếng kia đen nhánh viên cầu tại đánh trúng vòng bảo hộ nháy mắt đột nhiên vỡ ra màu đen chất lỏng từ đó vẩy ra mà ra nhiễm tại lồng ánh sáng màu đỏ phía trên những này màu đen chất lỏng không biết là loại vật nào, hơi dính tại hộ thành lồng ánh sáng bên trên, liền nhanh chóng hướng tứ phương lan tràn mà ra, lồng ánh sáng phảng phất nhận trọng kích, lập tức phát ra suy suy thanh âm, trở nên lúc sáng lúc tối, lộ ra cực kỳ phí sức. Trong lúc nhất thời, linh lực đại lượng trôi qua, nhất định phải lập tức từ vòng bảo hộ những phương hướng khác nhanh chóng hấp thu linh lực, mới có thể bổ sung cái này một khối linh lực sói mòn, để lồng ánh sáng trước mặt ổn định lại hồ viên thứ hai đen nhánh viên cầu lần nữa hướng thành trì trên không bay vụt mà tới. Nhanh, thả tên nỏ, áo bào đen thiếu niên vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát. Cờ sĩ vung vẩy, trên đầu thành nhân loại giáp sĩ liên tục không ngừng mà di động cự hình sàng nỏ, đem tên nỏ nhắm ngay giữa không trung gào thét mà đến viên cầu, tiếng hò hét bên trong, mấy chục chi thật dài cự hình tên nỏ nhao nhao hướng đen nhánh viên cầu vào tới. Nhưng những này sàng nỏ nguyên vốn liền không thể dùng để chính xác đả kích, chỉ có thể phá hư mặt đất ma thú trận hình tấn công đây là một loại mặt đà kích vũ khí bây giờ dùng để xạ kích cao tốc phi hành vật thể có thể bắn chúng kia mới gọi có quỷ hỗn loạn tên nỏ bay qua không hề chúng đích mục tiêu ba viên thứ hai viên cầu tại lồng ánh sáng bên trên vỡ ra càng nhiều màu đen chất lỏng vẩy ra mà ra hộ thành lồng ánh sáng quang mang lập tức ảm đạm một phân chỉ là hai viên viên cầu vậy mà liền để to lớn hộ thành lồng ánh sáng một một khu vực lớn đều xuất hiện không ổn định dấu hiệu hộ thành đại trận toàn bộ mở ra tiêu phàm lập tức ra lệnh toàn bộ mở ra minh chủ còn lại cuối cùng ba thành uy lực là dùng đến phản kích áo bảo đen thiếu niên lấy làm kinh hãi bận biểu tức nhắc nhở nói tiêu phàm từ tốn nói hiện tại giữ vững thành trì mới là việc cấp bách phản kích chúng ta có thể dùng những biện pháp khác đến tiến hành chiến trường tình hình thiên biến vạn hóa há có thể câu nệ tại thành pháp thật, áo bào đen thiếu niên chỉ hơi một do dự, liền gật đầu, hướng sau lưng hắc ma giáo đệ tử chấp sự truyền đạt mệnh lệnh. Rất nhanh, hộ thành đại trận thập nhị trọng uy lực toàn bộ mở ra, hộ thành lồng ánh sáng nặng lại trở nên sáng lên, thậm chí còn phát ra rất nhỏ ong ong vang lên thanh âm, chiếu sáng rạng rỡ, quang hoa chói mắt. Hắc phụ chỗ sâu, cự hình ma chim trên lưng, tam thủ ma lang cùng hai tên ma nữ đứng lặng, bên phải tương đối đầy đặn ma nữ hưng phấn nói, phụ thân, bọn hắn toàn lực mở ra hộ thành đại trận uy lực, tam thủ ma lang hừ lạnh một tiếng, nói, đây là tự nhiên, lại không toàn lực mở ra hộ thành đại trận, thành trì liền muốn bị công phá ma nữ cười nói, cứ như vậy, bọn hắn đòn sát thủ sau cùng cũng không có tác dụng gì. Vì bảo trụ thành trì, bọn hắn khẳng định phải phái người ra khỏi thành tác chiến. Đến lúc đó, liền là cơ hội của chúng ta, chỉ cần đem thành bên trong tu sĩ cấp cao một cỗ toàn diệt, ma diễm thành lập cùng có thể phá tay trái tên kia dáng người thon thả thẳng tắp ma nữ khẽ nói, một cỗ toàn diệt trong thành tu sĩ cấp cao có dễ dàng như vậy sao nhạc tây quốc mặc dù yếu nhỏ nguyên anh tu sĩ cũng có một hai mười tên những lão gia hỏa này có thể sống đến to lớn niên kỷ ai không phải người già thành tinh muốn đánh bại bọn hắn có lẽ không khó nhưng muốn đem bọn hắn toàn bộ diệt sát vậy liền quá không đơn giản hừ người vì cái gì luôn tấm người khác trí khí diệt uy phong mình chỉ cần trong thành không có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ai có thể là phụ thân đối thủ bọn hắn muốn thật sự là có can đảm ra khỏi thành đến tác chiến đó chính là tự chui đầu vào lưới coi như không thể đem bọn hắn toàn bộ diệt sát chỉ muốn tiêu diệt một nửa cũng là đủ phá tan tinh thần của bọn hắn bên phải ma nữ rõ ràng là cái phe lạc quan vẫn luôn là tràn đầy tự tin nghe hai cái nữ nhi đấu võ mồm lão ma sói cũng không ngăn lại chỉ là hít lại hai mắt nhìn chằm chằm xa xa ma diễm thành trầm giọng nói nhạc tây quốc không có hậu kỳ đại tu sĩ đen giáo chủ ma giáo hắc ma vương cũng chỉ là một tên trung kỳ tu sĩ. Toàn bộ nhạc tây địa khu, hậu kỳ đại tu sĩ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cái này ma diễm thành bên trong, trung kỳ tu sĩ chính là mạnh nhất. Đợi chút nữa bọn hắn nếu là quả thật ra khỏi thành tác chiến, mạnh nhất cái kia, tự nhiên để ta đến đối phó. Bất quá các người phải nhớ kỹ, tất cả trung kỳ tu sĩ, đều là muốn tiêu diệt mục tiêu, các người muốn toàn lực ứng phó, 10 triệu không thể để cho bọn hắn chạy mất. Chỉ cần có thể đem ma diễm thành trung kỳ tu sĩ đều xử lý, bọn hắn liền rắn mất đầu. Còn lại một chút sơ kỳ tu sĩ, coi như may mắn đào thoát, cũng đã tâm vô đấu trí, trong thành cũng tất nhiên sẽ trở nên hỗn loạn không chịu nổi không có thống soái địch nhân, dù là nhân số lại nhiều, hộ thành đại trận mạnh hơn, đó cũng là đám ô hợp, không chịu nổi một kích lão ma mắt sói bên trong, bắn ra lang lệ vô so hung quang. Một mực tỉnh táo quan chiến, từ công thành chiến đến nay chưa hề trực tiếp xuất thủ qua, cũng chưa từng tự mình ban phát hiệu lệnh tiêu minh chủ, rốt cục nâng vung tay lên, tự mình phát ra một cái truyền âm phù. Hỏa hồng phù lục trực tiếp hướng hình nửa vòng tròn hộ thành lồng ánh sáng bao phủ điểm cao nhất bắn ra. Đây cũng là ma diễm thành trên trời cao điểm cao nhất. Truyền âm phù liên tiếp hộ thành lồng ánh sáng vỡ ra, hóa thành một đóa lộng lẫy vô so to lớn pháo hoa, tại dưới bầu trời nở rộ. Ninh khinh ngữ cùng áo bảo đen thiếu niên đều có chút giật mình nhìn qua hắn. Đây là minh chủ lệnh triệu tập, từ tiêu phàm tự mình nắm giữ, cũng duy chỉ có hắn có quyền sử dụng dù coi như là ninh khinh ngữ cùng áo bảo đen thiếu niên, làm trợ thủ của hắn, đều không có quyền sử dụng đẳng cấp này cao nhất minh chủ lệnh triệu tập. Khai chiến hơn một tháng, tiêu phàm rốt cuộc tự mình phát ra lệnh triệu tập, xem ra là chuẩn bị muốn làm một vố lớn. Sau một lát, mấy chục đạo độn quang từ trong thành các nơi bay lên, lấy tốc độ cực nhanh, hướng bên này kích xạ mà đến, nhao nhao tại thành lâu rơi xuống. Chính là trong thành cấp bậc cao nhất mười mấy tên nguyên anh tu sĩ và mấy chục tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng là ma diễm thành mạnh nhất chiến lực. Ma diễm thành thành lâu đủ rất rộng rãi, hơn 10 người đứng chung một chỗ, không chút nào chen chúc. Tất cả mọi người nhìn qua tiêu phàm, không lên tiếng. Kỳ thật cầm đánh tới mức này, đoàn người trong lòng đều nắm chắc, quyết chiến thời khắc tổng sẽ đến. Trước đó, bọn hắn những này tu sĩ cấp cao cơ hồ không có cơ hội xuất thủ, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn vĩnh viễn đừng xuất thủ. Trừ phi, quốc gia khác viện quân có thể mau chóng đuổi tới, mà thú đại quân không đánh mà lui, nhưng kia ít nhất cũng là hơn mấy tháng chuyện sau đó muốn tập kết một quốc gia tu chân giới toàn bộ lực lượng thời gian quá ngắn chỉ định không được tại phương diện này tu chân giới hiệu suất xa thấp hơn nhiều phổ thông phàm tục thế giới hiệu suất người tu chân tự do tự tại quen dù coi như là môn quy nhất nghiêm trọng tông môn cũng vô pháp cùng phàm tục thế giới nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội hiệu suất đánh đồng lần này nếu không phải ma thú đại quân áp cảnh nhạc tây quốc đứng trước phong quốc diệt chủng nguy cơ chín đại ma tông cũng quả quyết không cách nào liên thủ nhất trí. Dưới mắt, công thành chiến chỉ tiến hành hơn một tháng, tiêu phàm liền đem bọn hắn đều triệu tập đi qua, tình hình hết sức rõ ràng, quyết chiến đã không thể tránh né. Ba, một cái đen xì viên cầu đập ầm ầm tại hộ thành lồng ánh sáng phía trên, nọc độc tứ tán vẩy ra. Dù là hộ thành đại trận đã mở ra thập nhị trọng uy lực, lồng ánh sáng vẫn như cũ một trận run rẩy, thoảng qua ảm đạm một chút. Tiêu phàm bình tĩnh liếc nhìn một chút đứng tại mình đối diện cái này mười mấy tên tu sĩ cấp cao, chậm chậm nói, chư vị đều đã thấy, muốn giữ vững ma diễm thành, chúng ta nhất định phải làm rơi đầu quái thú này. Nếu không, hộ thành đại trận cuối cùng sẽ ngăn cản không nổi không người dị nghị. Sự thật như thế, một mực bị động như vậy phòng ngự, hộ thành lồng ánh sáng bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Một khi hộ thành đại trận bị công phá, như vậy toàn thành thất thủ liền ở trước mắt, đến lúc đó bọn hắn những này tu sĩ cấp cao có lẽ còn có cơ hội đào thoát, môn hạ đệ tử, người nhà thân thuộc lại toàn bộ trở thành ma thú trong bụng thức ăn ngon. Mặc dù nói người tu chân giảng cứu lục căn thanh tịnh, nhưng mà chân chính có thể làm đến lại có mấy người. Người nhà đệ tử thảm gặp bất chắc, tuyệt đối sẽ đau nhức đoạn gan ruột, trên tâm cảnh ảnh hưởng. Khó mà đánh giá, minh chủ xin hạ lệnh, ta cùng đều nghiêm túc tuân theo. Chốc lát, ninh khinh ngữ hai tay ôm quyền thi lễ, chậm rãi nói, ngữ khí kiên định trừ tiêu phàm bên ngoài, nàng là duy nhất nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Nàng cái thứ nhất tỏ thái độ, đối đám người này ảnh hưởng là không cần nói cũng biết. Mấy tháng trước đó, Ninh khinh Ngữ vừa mới rút lui đến ma diễm thành thời điểm, không ít người đều tận mắt thấy qua nàng bản thân bị trọng thương, khi tức suy yếu bộ dáng, bây giờ ngắn ngủi thời gian mấy tháng quá khứ, Ninh khinh Ngữ đã vết thương cố tận càng, khôi phục như lúc ban đầu, thần hoàn khí túc, cực kỳ cường đại. Mọi người đều biết, chữa thương cho nàng chính là tiêu phàm kim châu thành một đời y thánh danh bất hư truyền tiêu phàm nhẹ gật đầu nói đánh hơn một tháng cao dai ma thú rất hít hiện thân đến cùng có bao nhiêu hóa hình kỳ trở lên ma thú chúng ta ai cũng không rõ ràng bởi vậy chúng ta lần này xuất chiến mục đích chính là đầu quái thú kia chỉ cần đem quái thú đánh chết lập tức trở về trong thành quyết không thể ham chiến nếu không một khi lâm vào cao dai ma thú trong vòng vây liền sẽ rất phiền phức tất cả mọi người nhẹ gật đầu cho nên lần này ta cần mấy vị tốc độ bay nhanh, sở tu công pháp cực kỳ bá đạo đạo hữu bồi ta đi ra chiến. Ta phụ trách đối phó đầu quái thú kia, mấy vị khác đạo hữu phụ trách hiểm hộ ta đối đây, tất cả mọi người không có có gì nghị. Mình chủ tự mình sung phong, ai còn có lại nói. Huống chi, tiêu phàm nguyên vốn có thể cao chạy xa bay, trận đại chiến này cùng hắn không hề quan hệ. Hắn lại chủ động lưu lại, cha đạo hữu, lang đạo hữu, đường cắt bạn, các ngươi mấy vị đợi chút nữa cùng ta đi ra chiến. Tiêu Phàm cũng không khách khí, lập tức liền điểm sáu người danh tự, đều là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Áo bào đen thiếu niên cùng Hỗn Nguyên Tông chấm mặt lão giả, cùng Hắc Sa môn cát lão quái, đều trên bảng nổi danh. Bị điểm tên mấy vị này, tự nhiên là lão đại không tình nguyện. Như là Tiêu Phàm lời nói, đánh hơn một tháng, cao giai ma thú rất ít hiện thân, hóa hình kỳ ma thú có bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Nhưng tổng ma thú đại quân quy mô đến xem, hóa hình kỳ ma thú chỉ ít cũng có hai 3 10 vị nhiều, làm không tốt trong đó có hóa hình hậu kỳ ma thú. Bảy người ra khỏi thành tác chiến, thực tế là giữ nhiều lành ít. Chỉ bất quá, lại ai cũng không dám đưa ra dị nghị. Lúc này, mặc kệ lấy loại lý do nào cực việt xuất chiến, đều là trực tiếp khiêu chiến tiêu phàm quyền uy, chỉ sợ lập tức liền sẽ có bất chắc mà lo lắng. Tiêu phàm trước mặt mọi người diệt sát hắc ma vương thời điểm, thế nhưng là không chút nào nương tay. Tiêu đạo hữu ninh khinh ngữ song mi nhào, đột kích đội trong danh sách vậy mà không có tên của nàng nàng thế nhưng là ma diễm thành bên trong chứa tiêu phàm bên ngoài một vị duy nhất nguyên anh trung kỳ tu sĩ mà tiêu phàm điểm tên chỉ họ đi ra chiến sáu tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ liền không có một cái cùng tiêu phàm là chân chính thân cận đến trong ma thú đại quân sáu người này là có hay không có thể toàn lực ứng phó hộ vệ tiêu phàm an toàn thực tế rất có vấn đề tiêu phàm hướng nàng nhẹ gật đầu nói ninh đạo hiếu hai chúng ta không thể đồng loạt ra khỏi thành nhất định phải có một người lưu ở trong thành vạn nhất sự có không hài, trong thành không thể thiếu thống soái lập tức đem ninh khinh ngữ phía sau lời nói đều chắn trở về. Tỉ mỉ nghĩ lại, tiêu phàm điểm mấy người kia, nhất là áo bảo đen thiếu niên cùng hỗn nguyên tông lang lão quái, đều là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bên trong cường đại nhất, đã đạt đến tại nguyên anh sơ kỳ trạng thái đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá bình cảnh, đặt chân trung kỳ lĩnh vực. Tiêu phàm đem bọn hắn đều mang ra thành đi, không nhưng bởi vì bọn hắn chiến lược mạnh nhất, có hy vọng nhất còn sống trở về, cũng là vì ninh khinh ngữ thanh trừ không ổn định nhân tố, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, không có mấy người này cản tay, ninh khinh ngữ vẫn có thể rất tốt trưởng khống trong thành cục diện, không đến mức làm cho thành phòng triệt để sụp đổ. Tiêu phàm lập tức lại phân phó nói, bất quá, ta cần ninh đạo hữu xuất thiên thai tông các đệ tử phụ trách tiếp ứng chúng ta về thành thiên thai tông kiếm trận, uy chấn nhạc Tây Quốc, cực kỳ nổi danh. Lần này xuất chiến, bất kể có hay không thuận lợi diệt sát quái thú, tiêu phàm bọn hắn về thành thời điểm, tất nhiên sẽ có đại lượng cao giai ma thú thừa cơ đánh lén mà tới, trong thành nhất định phải có người tiếp ứng, bọn hắn mới có thể thuận lợi thoát khỏi truy sát. Lúc này, đơn đả độc đấu năng lực siêu quần nguyên anh tu sĩ, còn không bằng chỉnh thể nghiêm chỉnh huấn luyện thiên thai tông đệ tử bày ra kiếm trận. Kiếm trận đặc điểm lớn nhất chính là dày đặc, dù là đối phương tu luyện công pháp lại bá đạo, cũng rất khó một kích phá mở, làm đoạn hậu tiếp ứng, thích hợp nhất. Vâng, tuân mệnh, ninh khinh ngữ cũng là trải qua chiến trận, lập tức liền hiểu được, không người làm lễ, quy củ thủ đến 10 phần. Chỉ sợ sẽ là hắc ma vương tại ngày, Ninh khinh nữ cũng không sẽ như thế phối hợp hắn. Tiêu phạm ánh mắt lại chậm rãi tại áo bào đen thiếu niên, chấm mặt lão giả, cắt lão quái đám người trên mặt một quét qua qua, trầm giọng nói, chư vị, đợi chút nữa ra khỏi thành về sau, mời một mực ghi nhớ mục tiêu của chúng ta. Ta xuất thủ diệt sát quái thú, chư vị bảo hộ an toàn của ta. Xâm nhập trong ma thú đại quân, bất kỳ người nào sơ hở, đối tất cả mọi người là chí mạng chúng ta chỉ có xuất thủ một kích cơ hội sau một kích mặc kệ quái thú có hay không diệt sát chúng ta đều muốn lập tức trở về trong thành chư vị đều nhớ không tại hắn bình tĩnh lại giấu diếm sắc bén mắt dưới ánh sáng áo bào đen thiếu niên chấm mặt lão giả cát lão quái bọn người đều đều trong lòng run lên ôm quyền lĩnh mệnh quái thú tiến công vẫn còn tiếp tục hắc phụ cuồn cuộn càng nhiều ma thú bắt đầu chầm chậm hướng ma diễm thành tới gần không hề nghi ngờ bọn chúng đang chờ đợi hộ thành đại trận mất đi hiệu lực một khi hộ thành lồng ánh sáng triệt để sụp đổ bọn chúng sẽ ngay lập tức hướng vào thành bên trong tận hứng giết chóc đúng lúc này trong thành vang lên đông 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 tiếng trống trên trăm mặt da trâu trống to ẩm vang rung động âm thanh trấn khắp nơi ngay tại hướng tường thành chậm rãi tới gần ma thú đại quân không khỏi ngừng lại vô số ma thú ngẩng đầu hướng trong thành nhìn quanh trong thành sẽ không vô duyên vô cớ nổi trống hộ thành lồng ánh sáng càng thêm diễm lệ phóng xạ ra cực kỳ trói mắt ánh sáng màu đỏ vô số đạo tia chất màu đỏ Tại lồng ánh sáng phía trên thoáng hiện, không ngừng hướng lồng ánh sáng đỉnh cao nhất điểm trung tâm hội tụ mà đi. Vẫn luôn chỉ thủ không công hộ thành lồng ánh sáng, bỗng nhiên áp lực đại tăng, khí tức bức nhân. Rất tốt, rốt cục muốn bắt đầu phản kích, nơi xa trong hắc vụ, cự hình ma chim trên lưng Tam thủ Ma Lang lạnh lùng nói, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt hưng phấn. Bên phải đầy đặn ma nữ cười hắc hắc, nói, đúng vậy a, à, rốt cục không chịu nổi tính tình, muốn phản kích. Xem ra trong thành tài nguyên sắp sửa hao hết đợi không được phiến quân đại tập thời điểm tổng thể đến nói ma thú đại quân tại toàn bộ nhạc tây địa khu không chiếm mảy may ưu thế bọn chúng nhất định phải mau chóng đánh hạ ma diễm thành lại đem tòa này nhạc tây quốc đô thành kinh doanh thành vững chắc cứ điểm mới có thể đối kháng sau đó mà nhân loại tới đại quân bằng không đại quân loài người lại muốn lấy ma diễm thành làm cứ điểm hướng bọn chúng quy mô tiến công đem bọn hắn bước về lệ thú sơn mạch hang ổ mà lại lần này ngay cả lệ thú sơn mạch đều không thể lại cho chúng nó cung cấp hữu hiệu che chở đại quân loài người nhất định sẽ mượn cơ hội này, nhất cử đem lệ thú sơn mạch san bằng, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhạc Tây địa khu cùng Nam Châu đại lục ở giữa thiên nhiên chướng ngại, sẽ không tồn tại nữa. Truyền lệnh, để các huynh đệ đều chuẩn bị sẵn sàng. Lão ma sói chậm rãi nói, cái cổ hai bên hai viên đầu sói đồng thời mở mắt. Vâng, phụ thân, đầy đặn ma nữ kiều thanh đáp, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Hộ thành lồng ánh sáng bên trên lấp lánh màu đỏ lôi điện, rốt cục hội tụ thành đoàn, hóa vì một cái cao tới trăm trưởng cự nhân, tại ma diễm thành trên không đỉnh thiên lập địa. Người khổng lồ này diện mục mơ hồ, đầu có hai sừng, nhiễm nhiên trong truyền thuyết ma vương. Trong thành tất cả mọi người đình chỉ động tác trong tay, đồng loạt hướng cái này màu đỏ lôi điện hội tụ mà thành cự nhân nhìn lại, từng cái trợn mắt hốc mồm. Cứ việc trong đó không ít người tại ma diễm thành ở lại cả một đời, loại này hùng vĩ cảnh tượng hay là lần đầu nhìn thấy. Ngay cả hắc ma giáo trưởng lão, trực tiếp trưởng khống hộ thành đại trận các đệ tử, cũng giống vậy nghẹn họng nhìn chân chối. đây là lần đầu đem hộ thành đại trận uy có thể phát huy đến cực hạn. lắp đặt tại trận cước bên trong vô số linh thạch đang lấy đáng sợ tốc độ cực nhanh tiêu hao linh lực, chỉ cần một lát quang cảnh, những linh thạch này linh lực liền sẽ bị đại trận hấp thu hầu như không còn. thực tế nghĩ không ra, đem hộ thành đại trận uy lực phát huy đến cực hạn về sau sẽ xuất hiện dạng này gì tưởng. thậm chí liên thành bên ngoài ma thú đều nhìn ngốc giống màu đỏ lôi điện ma quân ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, âm thanh chấn thương khung, lập tức thân thể dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đạo lóa mắt hồng sắc thiểm điện, một tiếng ẩm vang, hướng ngoài thành vô cùng vô tận ma thú quét ngang mà đi. Trong chốc lát, tiếng hét thảm đột khởi, hồng sắc thiểm điện những nơi đi qua, tất cả ma thú đều hóa thành cho tàn, không có bất kỳ cái gì ma thú có thể may mắn thoát khỏi. cử hình pháp trận uy lực, tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng đầu kia xúc tu quái thú nhưng lại không bị hồng sắc thiểm điện uy lực hù sợ, ngược lại bị triệt để chọc giận, đồng thời vung vẩy sáu đầu xúc tu, nắm lên sáu cái đen nhánh viên cầu, hung hăng hướng hồng sắc thiểm điện ném ném qua. Nguyên bản đối hộ thành lồng ánh sáng rất có khắc chế chi lực màu đen chất lỏng vẩy ra ra, lại đối hồng sắc thiểm điện không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hồng sắc thiểm điện vẫn như cũ lấy cố hữu tốc độ hướng về phía trước càn quét, phàm là không kịp đào tẩu ma thú đều đều bị diệt giết không còn một mống. Hồng sắc thiểm điện uy lực để trong thành mọi người thấy líu lưỡi không thôi. Nam trưởng lão đứng tại Ninh Khinh Ngữ bên người, thấp giọng nói, sớm biết hộ thành đại trận uy lực kinh người như vậy. Tiêu đạo hữu cũng không cần phải mạo hiểm, tả hữu chỉ bất quá dùng nhiều hao chút linh thạch, có thể lấy linh thạch đến giải quyết vấn đề, kia đều không phải sự tình, tuyệt đối không đáng tiêu phàm tự mình ra khỏi thành mạo hiểm. Ninh Khinh Ngữ lắc đầu, thấp giọng nói, người đem việc này thấy quá đơn giản, hộ thành đại trận cố nhiên uy lực kinh người, nhưng cũng có mức cực hạn, quái thú kia vừa lúc đang thiểm điện uy lực bao trùm bên ngoài. Mà lại, cái này không chỉ là vấn đề linh thạch, hộ thành đại trận không có khả năng thời thời khắc khắc mở ra đến thập nhị trọng uy năng, dù coi như đại trận lại thần diệu, cũng là tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Dạng này uy lực to lớn công kích, đại trận cũng tuyệt không phải tùy thời đều có thể phát ra. Cái này sau một kích, cũng không biết muốn khoảng cách bao lâu mới có thể khởi sướng lần công kích thứ hai, chúng ta đợi không được ma thú sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy thở ra hơi ngay tại hồng sắc thiểm điện quét ngang ma thú thời điểm. Bảy đạo nhân ảnh thần không biết quỷ không hay chui ra hộ thành lồng ánh sáng, sát mặt đất, mượn nhờ hồng sắc thiểm điện làm vị yểm hộ, cực nhanh hướng xúc tu quái thú bay đi, chính là tiêu phàm bọn người. Không tiếc hao tổn đại trận căn bản, để hộ thành đại trận dốc hết toàn lực phát động công kích, cũng là tiêu phàm ra lệnh. Muốn đối xúc tu quái thú nhất kích tất sát, nhất định phải tận lực ẩn nấp tiếp cận nó, tại cái khác ma thú chưa lấy lại tinh thần thời điểm. Sự tình liền đã xong xuôi, Không sắc thiểm điện uy lực tuy mạnh, kéo dài thời gian lại ngắn. Sau một lát, liền đã uy năng hao hết, tiêu tán thành vô hình. Nguyên bản chiếu sáng dạng giữa hộ thành lồng ánh sáng gào thét một tiếng, bỗng nhiên trở nên ảm đạm vô so. Tựa như lúc nào cũng sẽ tán loạn biến mất, rốt cuộc không còn tồn tại. Một kích này, cơ hồ đem hộ thành đại trận tất cả linh lực đều rút ra chống không được ăn cả ngã về không hậu quả thường thường đều rất nghiêm trọng ngay tại hồng sắc thiểm điện biến mất nháy mắt một bóng người bỗng nhiên từ thiểm điện phía dưới bắn ra một tiếng cao vút bén nhọn chim hót thẳng lên cửu trùng một đạo ngân dược lôi bằng hư ảnh tại tiêu phàm trên lưng nổi lên lập tức vừa ẩn mà không chui vào tiêu phàm thể nội không gặp tung tích tiêu phàm toàn thân lôi điện lấp lánh hóa thân thành một cái điện nhân điện nhân tay trái bấm quyết miệng lẩm bẩm tay phải năm ngón tay luân chuyển từng đạo pháp quyết đánh ra lôi quang tháp bắn ra đón gió căng phồng lên đảo mắt hóa thành cao mấy trượng thấp hồ quang điện lượn lờ một cái to lớn lôi cầu lập tức tại lôi quang tháp dưới đáy ngưng tụ mà ra một cỗ khiến cho mọi người đều kinh hồn táng đảm khủng bố lôi điện khí thức trong chốc lát ép tới xung quanh tất cả ma thú đều không ngẩng đầu được lên nguyên bản đối hết thảy đều không thèm để ý chút nào xúc tu quái thú tựa hồ cũng bị cái này khí thức kinh khủng chấn nhiếp sáu con xúc tu ở giữa không trung loạn vung loạn vũ to lớn núi thịt thân thể chậm rãi hướng phía sau lui bước phảng phất nó cũng cảm nhận được khí thức tử vong mặc dù xuyên từ ngân dược lôi bằng thần thông sấm sét cũng không phải là chuyên môn khắc chế ma đạo đến dương thần lôi bản thân liền mang theo ba phân tà khí nhưng lôi điện chi lực vẫn như cũng là diệt sát ma thú mạnh nhất lợi khí chỉ ít là một trong tiêu phàm không chút do dự liền kích phát ngân dược lôi bằng huyết mạch nháy mắt đem lôi quang tháp huy có thể phát huy đến cực hạn lấy quái thú này kim đan hậu kỳ cảnh giới tiêu phàm nguyên bản không tất yếu dạng này toàn lực ứng phó. Chi như vậy, kỳ thật không chỉ là vì đối phó quái thú, mà là ngăn cản những người khác viện thủ. Phải tất yếu làm được nhất kích tất sát, hắn nhưng là biết rất rõ, ma thú đại quân là từ tam thủ ma lang dạng này hóa hình hậu kỳ ma thú thông soái. Cái này xúc tu quái thú nếu là ma thú đòn sát thủ, tam thủ ma lang chịu chắc chắn lúc phụ cận, vì quái thú này hộ giá hộ tống. Nói cách khác, tiêu phàm chỉ có một lần cơ hội xuất thủ một kích này giết không được xúc tu quái thú, liền sẽ không còn cơ hội thứ hai. Nhưng tiêu phàm hay là đánh giá thấp hóa hình hậu kỳ ma thú bản sự. Ngay tại lôi cầu ngưng tụ thành hình, muốn ẩm vang bạo liệt nháy mắt, một cơn gió lớn tịch đi lên, đảo mắt hóa làm một con hơn 10 triệu lớn nhỏ màu đen cự thủ, một trường quét tới. Cái này màu đen cự thủ cố nhiên là pháp thuật huyễn hóa thành hình, lại huyền như thực thể, bỗng nhiên liền đến phụ cận. Vượt quá tiêu phàm ngoài ý liệu, cái cự thủ này mục tiêu không phải lôi quang tháp, cũng không phải phía dưới xúc tu quái thú, mà là kia bạo ngược vô so, như là như vạc nước phẩm chất, phản phất muốn hủy diệt hết thảy ngân sắc lôi hồ. Lôi quang tháp huy có thể phát huy đến loại trình độ này, dù coi như là hóa hình hậu kỳ ma thú, kỳ thật cũng không có khả năng cứng rắn chống đỡ đạo này mang theo lực lượng hủy diệt hồ quang điện. Đối điểm này, lão ma sói rất thanh tình, màu đen cự thủ cùng ngân sắc lôi hồ tiếp xúc, chỉ thoảng qua ngăn cản một chút, dây lát ở giữa liền từng mảnh vỡ vụn ra, hóa thành vô số hắc vụ, tan ra bốn phía. Nhìn qua, lão ma sói chính là làm vô dụng công. Nhưng mà ngoài dữ liệu chính là, cái kia có thể hủy diệt hết thảy ngân sắc hồ quang điện, lại bị mang lệch phương hướng, từ xúc tu quái thú bên người một kích mà xuống, đem bên cạnh một đầu bò rừng cự thú đánh cho ngay cả cặn cũng không còn, tiện thể lấy tại mặt đất nổ ra một cái hố sâu to lớn, sâu đạt hơn 10 trượng. Xúc tu quái thú vẻn vẹn chỉ là nhận lôi điện chi lực tác động đến, cũng ra chóc thịt bong, máu đen giống như thủy triều phun ra ngoài bất quá tương đối nó như là sơn phong thân thể to lớn mà nói, dạng này bị thương ngoài ra, chỉ là một bữa ăn sáng, quyết không đến mức thương cân động cốt. Một đạo tráng kiện thân ảnh khôi ngô, tại hắc vụ bên trong hiển hiện ra, cái cổ ở giữa hai viên đầu sói lộ ra phá lệ trúng mục. Là ngươi, cái này khả năng không lớn đi, nhìn thấy tiêu phàm một khắc này, dù là tam thủ ma lang nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, cũng có chút không dám tin, gắt gao tiếp cận tiêu phàm, tựa hồ nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra một đóa hoa tới cũng không trách lão ma sói giật mình, là tại là có chút khó tin. Tại thương khung núi thế giới ngầm, hắn thấy tận mắt tiêu phàm, cũng cảm nhận được tiêu phàm tu vi, chỉ có kim đan hậu kỳ cảnh giới, mặc dù so tuyệt đại đa số kim đan hậu kỳ tu sĩ đều cường đại hơn, chỉ kém nửa bước liền muốn bước vào nguyên anh kỳ. Nhưng kim đan kỳ chính là kim đan kỳ, điểm này đã không thể nghi ngờ hỏi. Từ khi đó đến bây giờ, cũng liền hơn 10 năm thời gian, làm sao họ tiêu này tiểu tử, chỉ một cái liền lẻn đến nguyên anh trung kỳ lão ma sói biết mình tuyệt sẽ không nhìn lầm vô luận là năm đó kim đan kỳ tiểu bối hay là trước mắt nguyên anh trung kỳ cao thủ tuyệt đối là cùng một người khí tức kia không sai thân là ma thú lão ma sói giác quan xa so với nhân loại phải cường đại hơn nhiều nếu như ngay cả cái này đều có thể nhìn lầm hắn còn có thể là hóa hình hậu kỳ ma thú sao càng như vậy lão ma sói càng là khó có thể tin mặc dù nói nhân loại tu sĩ tiến dài thời gian xa so thú loại muốn ngắn bởi vì bọn hắn thọ nguyên rất ngắn, nhưng 10 năm thời gian ngay cả tiến vào hai cái bậc thang, tuyệt không có đạo lý này. Họ tiêu này không biết là đạt được loại nào nghịch thiên kỳ ngộ, mới có nghịch thiên như vậy kỳ tích phát sinh. Vừa nghĩ đến đây, lão ma mắt sói bên trong lập tức bắn ra cực độ ánh mắt tham lam. Nếu như tiêu phàm là bởi vì nuốt cái gì nghịch thiên kỳ dược mới vượt cấp tiến dai, như vậy vẻn vẹn chỉ mới qua tầm 10 năm thời gian, cái này kỳ dược dược lực khẳng định còn có không ít lưu lại tại huyết nhục của hắn kinh mạch bên trong, chỉ cần mình bắt hắn lại, một ngụm nuốt xuống, chậm rãi tiêu hóa, chẳng phải là hưởng thụ vô tận. Tiểu tử này nếu là chết trốn ở ma diễm thành bên trong không lộ diện, cũng liền thôi, ai ngờ cũng dám từ trong thành chạy đến, ba ba chạy đến trước mắt hắn đi tìm cái chết, quả thực là thật là khéo. Lão ma sói nhịn không được hưng phấn trong lòng chi tình, ngửa mặt lên trời cười lên ha ha. Cái cổ ở giữa hai viên đầu sói thì đồng thời phát ra ngao ô sói chu thanh âm, cùng tiếng cuồng tiếu hỗn hợp lại cùng nhau muốn bao nhiêu khiếp người liền có bao nhiêu khiếp người tiêu phàm tự nhiên biết tam thủ ma lang suy nghĩ cái gì nâng tay khẽ vẫy thu hồi lôi quang tháp nhàn nhạt, nhạt nhìn xem lão ma sói không rên một tiếng lúc này tiêu phàm bên người đã vang lên hô quát tiếng đánh nhau sớm đã mai phục ở phụ cận đây nhóm lớn cao dai ma thú chen trúc mà ra đem áo bảo đen thiếu niên chấm mặt lão giả cắt lão quái bọn người bao bọc vây quanh một chút gấp gáp ma thú không đợi lão ma sói phân phó liền không kịp chờ đợi xuất thủ cần biết nhân loại nguyên anh tu sĩ nguyên anh cùng huyết nhục, đối ma thú mà nói, đều là đại bổ chi vật. Nhanh lên đem mấy người này loại tu sĩ xử lý, nuốt vào bụng đi là đứng đắn. Tiêu phàm nhìn không chắc mắt, đối này không chút nào để ý. Những người này không có chỗ nào mà không phải là thành tinh lão quái vật, ai đều không phải đèn đá cạn dầu, trong lúc này, khẳng định là tận hết sức lực, tuyệt chiêu ra hết. Mình không cần phải đi quản bọn họ, tự nhiên, áo bào đen thiếu niên bọn người cũng sẽ không lại ngoảnh đầu vừa đến tiêu minh chủ lúc này, hay là mình mạng sống quan trọng. Quanh người hô quát tiếng đánh nhau, càng ngày càng kịch liệt. Áo bào đen thiếu niên, lang lão quái cát lão quái bọn người, trong khoảnh khắc liền lâm vào trùng vây, mỗi người chỉ ít đều bị hai tên trở lên hóa hình ma thú hợp kích, trong đó thậm chí còn có hai tên hóa hình trung kỳ trở lên tu vi ma thú. Bất quá một lát liền có người phát ra kêu rên, hiển nhưng đã thụ thương. Tiêu phàm bất động, lão ma sói cũng bất động, cũng không có cái khác ma thú đối tiêu phàm xuất thủ, tựa hồ tất cả mọi người ngầm thừa nhận cái này nhân loại tu sĩ về lão ma sói tất cả ai cũng không cho phép tranh đoạt về phần hỗ trợ kia là khẳng định không cần hóa hình hậu kỳ ma thú đối phó chỉ là một tên trong nhân loại kỳ tu sĩ còn cần người khác giúp đỡ đây không phải là trò cười a à. lão ma sói nhưng gánh không nổi người này lần lượt lại có mấy tiếng kêu đau đớn chuyển đến cơ hồ mỗi một tên nhân loại tu sĩ đều thụ thương tiêu phàm rốt cục động thân thể nhoáng một cái nhanh như thiểm điện phía bên phải bên cạnh kích bắn đi, tại phương hướng kia, áo bảo đen thiếu niên đang cùng hai tên ma thú kịch chiến, vây công hắn hai tên ma thú bên trong, liền có một đầu là hóa hình trung kỳ tiêu chuẩn. Còn có một đầu hóa hình trung kỳ ma thú, thì tại công kích hỗn nguyên tông lang lão quái. Đoàn nhân loại tu sĩ, trừ tiêu phàm bên ngoài, chính là áo bảo đen thiếu niên cùng lang lão quái tu vi cao nhất, bởi vậy cũng nhận được đặc biệt chiếu cố. Tay lật một phen, thanh sáng lóng lánh, tiêu phàm trong tay đã cầm bản mệnh vảy rồng kiếm, trong chấp nhoáng liền đến vây công áo bảo đen thiếu niên tên kia hóa hình trung kỳ ma thú bên người, không nói hai lời, một kiếm bổ xuống. Kia ma thú rốt cuộc không nghĩ tới đang cùng tam thủ ma lang rằng có tiêu phàm sẽ bỗng nhiên đối với mình phát động công kích, hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lúc cấp bách không kịp nghĩ kỹ, giơ lên trong tay binh khí, liền nghênh đón tiếp lấy. Giang giác, binh khí tương giao, vảy rồng kiếm bỗng nhiên vỡ ra. Hóa thành 12 phiến bản mệnh vảy rồng, bỗng nhiên hướng phụ cận mấy tên cao giai ma thú kích bắn đi xem chiêu cùng lúc đó tiêu phàm một tiếng quát lớn tay trái xoay chuyển một trưởng hướng na hóa hình trung kỳ ma thú mãnh kích quá khứ cồn phong gào thét cát đá bay dương đến hay lắm thấy cái này thanh tú nhân loại tu sĩ lại muốn cùng mình cận thân vật lộn hóa hình trung kỳ ma thú vừa tức giận vừa buồn cười tự nhiên không sợ hãi chút nào lông xù cự trưởng vung lên liền nghinh kích mà lên khớp xương một trận lốp bốp bạo hưởng chỉ ở trong nháy mắt, tiêu phàm liền kích phát kim cương thiết cốt thần thông, thi triển ra long tượng nặng tay. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng khổng lồ, bộc phát ra. Kia ma thú dù coi như đã đạt đến tại hóa hình trung kỳ, cùng tiêu phàm cảnh giới tương đương, giờ khác này cũng cảm thấy như là thái sơn áp đỉnh, ngay cả khí đều không kịp thở. Cẩn thận, vốn chỉ là bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy tam thủ ma lang sắc mặt biến hóa. Quát khẽ một tiếng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, thân thể như mũi tên, hướng bên này kích xạ mà tới hắn tự nhiên nhìn ra được bởi vì là cận thân vật lộn lấy cứng trọi cứng kia hóa hình trung kỳ ma thú liền có chút chủ quan không có đem hết toàn lực đợi đến phát hiện tình hình không đúng lại nghĩ toàn lực chống đỡ lại nơi nào còn kịp oanh một tiếng vang thật lớn hóa hình trung kỳ ma thú kêu thảm một tiếng thân hình khổng lồ như là diều bị đứt dây hướng nơi xa bay nhanh mà đi thân thể còn tại không trung đã há mồm phun ra mấy miệng đen xì ma huyết vậy mà chỉ trong một chiêu liền đã bị trọng thương. Khi Long tượng nặng tay thi triển đi ra thời điểm, đã cùng bốn cỗ huyết ma trùng hợp ngẫu nhiên thể đen ma vương đều ngăn cản không nổi, ma thú này cố nhiên hữu hóa hình trung kỳ tu vi, nhưng cũng chưa đạt đến tại trung kỳ trạng thái đỉnh phong, so sánh với hợp thể sau hắc ma vương vẫn là rất có không bằng, lại là vội vàng nhanh địch, tự nhiên là giao thủ một cái liền là trọng thương. Mà bay bắn đi ra 12 chuôi bản mệnh vảy rồng đoàn kiếm, cũng đem mấy tên hóa hình ma thú giết đến luống cuốn tay chân, hai tên ma thú vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí còn bị vẩy rồng kiếm thương đến da thịt, tung xuống một chút ma huyết. Mặc dù thụ thương không nặng, nhưng cũng đem cái này mấy tên ma thú đánh nổi trận lôi đình. Cái này nhân loại tu sĩ cũng quá trương cuồng, tại trùng điệp trong vòng vây, lại còn dám lấy một địch nhiều, hướng bọn hắn một đống người phát động tập kích. Quả thực phách lối, một trường đánh bay hóa hình trung kỳ ma thú, tiêu phàm tay khẽ vẫy, đem 12 chuôi bản mệnh vảy rồng kiếm thu hồi lại, đồng thời dưới chân không ngừng chút nào, hướng giữa không trung bay vụt mà lên, bờ môi khinh động, hướng áo bảo đen thiếu niên bọn người truyền âm kêu lên, chia ra rút lui, không muốn vào thành, dẫn ra những ma thú này, càng xa càng tốt. Kỳ thật căn bản liền khỏi phải hắn phân phó, mấy cái này ai đều không phải hạng người ngu dốt, mắt thấy trước mặt ma thú bị tiêu phàm vẩy rồng kiếm bước lui, lúc này không cần suy nghĩ, dưới chân độn quang tăng vọt, thân thể nhoáng một cái, liền các thi tuyệt chiêu, phi độn mà đi. Vừa nghe đến tiêu phàm truyền âm, ngược lại cũng phối hợp, không có người nào trở về ma diễm thành bên trong mà là càng thành mà qua về phía chân trời bay nhanh mà đi nơi này dù sao cũng là nhạc tây quốc địa bàn bọn hắn thích hợp kính hết sức quen thuộc biết những địa phương kia thích hợp ẩn nấp hất ra đối thủ nếu thật là trở về trong thành vạn nhất ở ngoài thành hơi một trì hoãn lại bị những ma thú này cuốn lấy chỉ sợ liền đi không nổi tiểu tử ngươi rất giảo hoạt tam thủ ma lang một mực tiếp cận tiêu phàm như bóng với hình đuổi theo cười lạnh nói Mặc dù bị tiêu phàm vội vàng không kịp chuẩn bị trọng thương một tên hóa hình trung kỳ ma thú, nhưng tổng thể đến nói, ma thú hay là đại chiếm thượng phong, lão ma sói mảy may cũng không thèm để ý. Tiêu phàm lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói hai lời, trên lưng ngân dược lôi bằng hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, thân thể nhanh như thiểm điện về phía chân trời kích bắn đi, tốc độ bay nhanh chóng, khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Tiêu phàm còn tại nguyên anh sơ kỳ thời điểm, kích phát ngân dược lôi bằng huyết mạch tốc độ bay liền không ở bình thường trung kỳ tu sĩ phía dưới, bây giờ đã tiến ra trung kỳ, toàn lực thi triển, tốc độ bay càng là nhanh đến để người mức độ khó mà tin nổi. Liên lão ma lang giật nảy mình, có chút không tưởng được. Hào tiểu tử, chạy thật đúng là nhanh, bất quá bằng dạng này độn thuật, liền nghĩ tại tay ta ngọn nguồn chạy thoát, kia là mơ mộng hão huyền. Lão ma sói hử lạnh một tiếng, to lớn ma thân lăn khỏi chỗ, hóa thành một cỗ màu xanh cuồng phong, hướng về tiêu phàm đào tẩu phương hướng, phấn khởi mau chóng đuổi đi thủ lĩnh, bị đột nhiên tập kích ma thú đại quân loạn thành một bầy, ngay cả xúc tu quái thú công kích từ xa đều tạm thời ngừng lại, một chút cấp bậc hơi cao ma thú không ngừng lớn tiếng hô quát, ý đồ một lần nữa sắp xếp như ý xây dựng chế độ. Đúng lúc này, lại có 7 tám danh nhân loại tu sĩ cấp cao, từ ma diễm thành trên cổng thành phi độn mà ra, hướng xúc tu quái thú kích xạ mà đến, đi đầu tên kia búi tóc kéo cao cung trang mỹ nữ, chính là Ninh khinh Ngữ. Cái này vốn là tiêu phàm ra khỏi thành trước đó, thương lượng với nàng tốt chuẩn bị ở sau một khi tiêu phàm bọn người xuất kích chưa có thể đắc thủ liền là nghĩ cách đem xúc tu quái thú phụ cận cao giai ma thú đều dẫn đi điệu hổ ly sơn ninh khinh ngữ lập tức tổ chức lần công kích thứ hai chỉ cần tiêu diệt đầu này xúc tu quái thú ma thú đại quân liền không có cự ly xa công thành lợi khí chỉ có thể kiến phụ trèo lên thành trong thành đóng giữ quân đội liền có thể cho phép đại lượng sát thương mỗi nhiều kiên trì một ngày liền vì viện quân tập kết tranh thủ đến nhiều thời gian một ngày thắng lợi thiên bình liền hướng nhân loại bên này nghiêng một điểm Ninh khinh ngữ bọn người tốc độ bay cực nhanh, qua trong giây lát liền đến xúc tu quái thú trên không, Ninh khinh ngữ cổ tay khẽ đảo, một thanh hàn lóng lánh lợi kiếm nổi lên, liền muốn xuất thủ. Hừ, phụ thân quả nhiên liệu sự như thần, đã sớm biết các ngươi sẽ đem chiêu này ra. Đúng lúc này, một trận hắc phụ lăn lộn, hai tên tai nhọn nhọn, còn mọc ra từng tia từng tia nhung mau ma nữ hiện thân ra, lạnh lùng tiếp cận Ninh khinh ngữ. Bên phải tên kia tương đối đầy đặn ma nữ phát ra lạc lạc yêu kiều cười thanh âm, trong giọng nói có chút đắc ý hắc phụ lăn lộn bên trong, lại có mấy tên hóa hình ma thú hiện thân, riêng phần mình tay cầm binh khí, hướng ninh khinh ngữ bọn người nhìn chằm chằm. Theo sát phía sau, càng có số lớn tinh nhuệ ma thú, đều đều là cấp 8 trở lên tiêu chuẩn. Lại không có hóa hình trung kỳ trở lên ma thú, tất cả đều đuổi theo trước một nhóm nhân loại tu sĩ đi. Ngăn lại bọn chúng, ninh khinh ngữ không hổ là một phái chi tôn, trải qua chiến trận, kinh nghiệm rất có, mặc dù ma thú sớm đã có chuẩn bị để nàng lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức liền ổn lên đồng nghĩ, quát khẽ một tiếng. Đi theo tại bên người nàng mấy tên nguyên anh tu sĩ yêu quát một tiếng, các sát binh khí hoặc là tế gia pháp bảo, hướng về phía trước tấn công mạnh mà đi, mỗi một cái đều dốc hết toàn lực, không lưu mảy may chuẩn bị ở sau. Bọn hắn cũng đã sớm ước định, từ tu vi cao nhất ninh khinh ngữ phụ trách xuất thủ diệt sát kia xúc tu cửa quái, những người khác thì phụ trách hộ vệ ninh khinh ngữ an toàn. Lúc này, đương nhiên phải toàn lực ứng phó, vì ninh khinh ngữ tranh thủ hết sức một kích thời gian, lớn mật, đầy đặn ma nữ một tiếng quát chói tai, không chút do so dự nghinh kích đi lên. Trong chốc lát, nhân loại tu sĩ cùng ma thú đấu làm một đoàn, pháp bảo bay tán loạn, binh khí loạn hưởng. Bên kia toa, tiêu phàm trong nháy mắt liền từ ma diễm thành trên không lướt qua, hướng tây bên cạnh kích bắn đi, ở trên bầu trời lưu lại một đạo bạch sắc cái bóng, nhanh làm cho người khác loa mắt. Bất quá đạo này bóng trắng về sau, màu xanh cuồng phong theo đuổi không bỏ, khoảng cách song phương ngay tại một chút xíu rút ngắn. Tiêu phàm tốc độ bay dù nhanh, cùng hóa hình hậu kỳ ma thú tướng so, dù sao vẫn là hơi có không bằng. Bất quá tiêu phàm không thèm để ý chút nào, một mực tốc độ cao nhất phi đột. Đem lão ma sói dẫn tới càng xa càng tốt, bất kể nói thế nào, lão ma sói mới là ma thú đại quân chân chính thống lĩnh, hắn không trong quân đội, dù coi như có chỉ định phụ tá, tóm lại uy vọng còn là kém xa tít tắp hắn, ma thú đại quân sức chiến đấu liền muốn hạ xuống không ít. Nếu có thể, Tiêu Phàm thậm chí muốn đem ma thú này thủ lĩnh dẫn tới Quý Minh quốc cảnh nội đi, nhìn xem có thể hay không hô ứng Triệu Thiên khuê cùng Quý Minh quốc tu sĩ, liên thủ đem cái này lão ma sói cầm xuống. Quả thật như thế, đó chính là thiên đại thắng lợi. Đương nhiên, ma diễm thành cách Quý Minh quốc còn xa, chiếu cái này tốc độ bay, căn bản liền không đợi hắn chạy đến Quý Minh quốc, liền sẽ bị lão ma sói đuổi kịp. Nhìn xem đuổi đến gần, Tiêu Phàm bỗng nhiên bỗng nhiên dừng độn quang, quay người trở lại, tay trái một dương một tấm màu hồng cửa cung, trong tay hắn nổi lên, chính là hoàng đường lấy hỏa vân giao giao gân luyện thành hỏa vân cung, tay phải hướng trên dây cung một dựng, đỏ tươi quang mang lóa mắt, đảo mắt liền từ đỏ tươi chuyển thành lam nhạt, một chi màu lam nhạt cách mũi tên lửa liền nhận tại hỏa vân trên cung. Mũi tên thậm chí là nhạt màu trắng, cực kỳ lóa mắt. Cỗ này hỏa vân cung là hoàng đường vì kim đan hậu kỳ tiêu phàm chế tạo, nhưng hỏa vân giao giao gân lại là hiếm thấy chi vật, cấp 9 đỉnh phong hỏa vân giao, giao gân quý giá, không tài hóa hình sơ kỳ yêu thú vật liệu phía dưới, tăng thêm tiêu phàm tinh thông ly hỏa thần thông, cái này hỏa vân cung uy đủ sức để siêu tiêu chuẩn phát huy, khiến Nguyên Anh kỳ đối thủ cũng không dám khinh thường. Hắc hắc, rốt cục muốn đánh sao? Rất tốt, rất tốt, trong cuồng phong truyền đến một trận cười to thanh âm, ở trên mặt đất một quyển, tam thủ ma lang hiện thân mà ra. Siêu một mực màu lam nhạt ly hỏa tiến xé rách hư không, kích xạ mà tới. Xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, phảng phất đặt mình vào trong lò lửa điêu trùng tiểu kỹ tam thủ ma lang cười lạnh một tiếng giơ tay lên tiện tay phất một cái cuồng phong gào thét lập tức liền đem ly hỏa tiễn mang lệch lái đi cơ hồ là không tốn sức chút nào thứ hai rời ra hỏa tiễn qua trong dây lát lại đến trước mắt tiêu phàm liên châu tiễn phát dây lát ở giữa bắn ra ba mũi tên lập tức vừa thu lại hỏa vân cung xoay người rời đi tiếp tục hướng phía tây một đường bay trốn đi đợi đến tam thủ ma lang để qua ba rời ra hỏa tiễn tiêu phàm sớm đã đi phải xa khoảng cách giữa hai người, lại một lần nữa kéo ra. Hừ, kỹ rừng này tai, nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Lão ma sói nổi giận phừng phừng, lần nữa hóa thành một đạo thanh sắc cuồng phong, bám đuôi mau chóng đuổi. Mỗi lần song phương vừa tiếp cận, tiêu phàm liền quay người cho hắn đến cái liên châu tiến, thoảng qua một ngăn lão ma sói tình thế, sau đó tiếp tục phi đột. Kỳ thật tiêu phàm nếu như thả ra xương chim, lấy xương chim bây giờ cũng đã tiến giai trung kỳ khủng bố tu vi, nếu như tam thủ ma lang không có đặc biệt phi hành kỹ xảo lời nói, thật đúng là sẽ bị xương chim vứt bỏ. Bất quá bởi như vậy, lão ma mắt sói thấy không đuổi theo kịp, liền sẽ lập tức trở về ma diễm thành, chỉ huy ma thú đại quân công thành. Tiêu phàm không ở trong thành tỏa chấn, còn lại ninh khinh ngữ một người, chỉ sợ càng thêm chỉ huy mất linh, ma diễm thành lúc nào cũng có thể bị công phá. Vẫn là như vậy treo lão ma sói khẩu vị tương đối tốt. Chỉ bất quá, tam thủ ma lang thân là hóa hình hậu kỳ ma thú, há có thể dung hắn dạng này lặp đi lặp lại nhiều lần chiêu đùa. Ngay tại tiêu phàm lần nữa đè lại độn quang, liên châu tiến phát thời điểm, lão ma sói không tránh không né, đón nóng bỏng vô so ly hỏa tiến xông thẳng lại. Mắt thấy ly hỏa tiến đến trước mặt, chố mắt hét lớn một tiếng, há miệng, một cỗ đen như mực nọc độc thẳng bắn ra. Nọc độc này không biết là loại tài liệu nào luyện chế mà thành, vậy mà đối ly hỏa tiến có trời sinh tác dụng khắc chế. Ly hỏa tiến đụng một cái đến nọc độc, suy suy âm thanh bên trong, thế mà một chút xíu dập tắt, như vậy tiêu tán thành vô hình. Lão ma sói dưới chân không ngừng chút nào, nháy mắt liền tới tiêu phàm phụ cận, cánh tay vung lên, một đạo thanh buồn bực chảo ảnh ở giữa không trung nổi lên, dài đến hơn một trượng, lợi chảo như câu. Hướng tiêu phàm mãnh bổ xuống, tiêu phàm cổ tay khẽ đảo, hỏa vân cung trong chấp nhoáng thu vào, trở tay một trường, hướng na nói lớn gần trượng tiểu nhân sói xanh chảo nghinh kích đi lên. Đồng thời bên hông linh thú điểm bên trong bóng đen lóe lên, hắc lân bắn ra nhìn đều không hướng bên này nhìn lên một cái, liền hướng phía dưới sơn lâm kích bắn đi. Muốn chạy, lão ma sói hử lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, một cái bóng mở nổi lên. Rõ ràng là một đầu chiều cao mấy trượng màu xanh cự lang, cùng bản thể của hắn đồng dạng. Lộ ra hóa hình hậu kỳ khủng bố linh áp, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, hướng hắc lân mau chóng đuổi mà đi. Mà hắn cái cổ ở giữa một viên đầu sói, đã không thấy bóng dáng. Cái này lão ma sói không hổ là hóa hình hậu kỳ đại cao thủ. Vậy mà tu luyện lợi hại như vậy phân thân thần thông, một phân thành hai về sau, hai thân thể thế mà đều có hóa hình hậu kỳ tu vi. Mặc dù Tiêu Phàm cũng biết, loại tình hình này khẳng định không thể bền bỉ, đầu kia sói xanh hóa thân hậu kỳ tu vi, chỉ có thể duy trì không dài một đoạn thời gian. Bằng không mà nói, tam thủ ma lang đã sớm tại đại tu sĩ ở giữa tung hoành vô địch. Dù coi như là Âu Dương Minh Nguyệt như thế nghịch thiên đại tu sĩ, chỉ sợ cũng không có khả năng lấy một địch ba, đồng thời đối phó ba tên cùng giai hóa hình hậu kỳ ma thú. Dù là như thế, loại thần thông này cũng đã đầy đủ kinh người. Dù là sói xanh hóa thân hậu kỳ tu vi chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, tại đoạn thời gian kia bên trong, cũng mang ý nghĩa có hai tên đại tu sĩ thậm chí là ba tên đại tu sĩ đồng thời xuất thủ. Kia là gì chờ nghịch thiên, mặc dù cái này điện quang thạch hỏa nháy mắt, lão ma sói cũng không có hoàn toàn thấy rõ hắc lân đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng bản năng nói cho hắn, đây nhất định không phải chuyện gì tốt, phàm là tiêu phàm muốn làm, liền nhất định phải hết sức ngăn cản, cái này tuyệt đối sẽ không sai. Bất quá đầu này sói xanh hóa thân, nhưng lại chưa thể đuổi kịp hắc lân. Một trận bão cắt lướt qua, thổ ma ngấu hiện thân mà ra, hóa thành thân cao 10 trưởng cự nhân, vung vẩy song trùy, hướng sói xanh hóa thân mãnh đập tới. Đơn thuần cảnh giới, thổ ma ngẫu chỉ tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên kém xa tít tắp sói xanh hóa thân, nhưng sói xanh hóa thân lại từ thổ ma ngẫu trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức nguy hiểm. Cho dù cảnh giới của nó ở xa thổ ma ngẫu phía trên, cũng tuyệt không dám đối thổ ma ngẫu công kích bỏ mặc. Lúc này dưới chân thu thế, nâng lên chân trước, một chảo hướng xuống đất ma ngẫu bắt tới. Một chảo này nhanh như thiểm điện, đi sau mà tới trước, khó khăn lắm từ thổ ma ngẫu gào thét mà dưới hai viên cự trùy ở giữa xuyên qua, trùng điệp chộp vào thổ ma ngẫu trên lồng ngực. Hóa hình hậu kỳ yêu thú công kích, khủng bố vô so, thổ ma ngẫu không có chút nào kháng cự chi lực nháy mắt bị tóm đến phấn thân toài cốt đảo mắt hóa thành một đoàn cát vàng hướng nơi xa xoay tròn mà đi tiêu phàm nguyên bản liền không có trông cậy vào thổ ma ngẫu thật có thể đối đầu sói xanh hóa thân chỉ cần có thể thoảng qua ngăn chở nó thế đi liền đã đầy đủ như thế một trì hoãn hắc lân sớm đã đi phải xa đảo mắt liền đầu nhập phía dưới trong rừng rậm không thấy bóng dáng hắc hắc trợ thủ của ngươi còn không ít nha lão ma sói liếc hóa thành một đoàn cát vàng thổ ma ngẫu một chút, thân thể lắc một cái, trong chấp nhoáng đem sói xanh hóa thân thu về. Vẹn vẹn chỉ là đối phó tiêu phàm, cái này sói xanh hóa thân còn không dùng được. Tranh lệch về cảnh giới không phải nói chơi vui, tuyệt không phải như vậy mà đơn giản có thể lấp đầy. Tiêu phàm cũng ống tay áo lắc một cái, đem thổ ma ngẫu thu về, bình tĩnh nhìn qua lão ma sói, lạnh nhạt nói, sói đạo hiếu, nghe tại hạ một lời khuyên, lập tức mang theo người ma tử ma tôn về đến thế giới dưới lòng đất đi, lại không xuất hiện, có lẽ còn có một đầu sinh lộ lão ma sói cười lên ha ha, khinh miệt nói, thế nào, chúng ta nếu là không quay về, nhân loại các ngươi tu sĩ liền muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Tiêu phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng, chậm rãi nói, chính ngươi hẳn phải biết, dựa vào các ngươi chỉ là ma thú, dù coi như tại nhạc Tây Quốc có thể tạm thời chiếm thượng phong, đối mặt toàn bộ nhạc Tây địa khu như thế nào. Nếu là Nam Châu Đại Lục bên kia lại phái viện quân tới, kết cục lại đem như thế nào. Lão ma sói cười lạnh một tiếng, nói, liền các ngươi có viện quân, chúng ta liền không có. Tiêu phàm song nghi bỗng nhiên dơ lên, nói, nói như vậy, thất giả giới thông đạo, thật đả thông rồi. Lão ma sói cười hắc hắc, con mắt có chút hít mắt. Nói, tiểu bối, còn muốn bộ vốn đại vương, đả thông như thế nào, không có đả thông lại như thế nào, tận kéo những thứ vô dụng này, người hay là hảo hảo quan tâm quan tâm người tình cảnh của mình đi địa phương quỷ quái này hoang vô cực kỳ, ngày bình thường ngay cả cái qua đường người đều không có, người cảm thấy người có mấy phần chắc chắn có thể từ trong tay của ta chạy mất. Tiêu phàm cũng cười, bình tĩnh nhìn xem đầu này hóa hình hậu kỳ ma thú. Lạnh nhạt nói, còn không có đánh qua, các hạ liền tự tin như vậy. Lão ma sói cười lạnh nói, 10 năm trước, người bất quá là chỉ là một tên kim đan kỳ đệ tử, có lẽ cái này trong 10 năm người có kỳ ngộ gì, thì tính sao? Cho dù có nguyên anh trung kỳ tu sĩ cảnh giới, chân thực tiêu chuẩn đến cùng như thế nào, người trong lòng mình nắm chắc Tiêu Phàm ngậm miệng lại. Trong mắt bắn ra sắc bén phong mang, chưa từng đặt chân chung kỳ cảnh giới thời điểm, thấy đến bất luận một vị nào hậu kỳ đại tu sĩ, Tiêu Phàm thứ nhất lựa chọn chính là tránh chi đại cát. Cảnh giới cách biệt quá xa, không cần làm chó cùng rứt dậu. Diệt sát hắc ma vương về sau, Tiêu Phàm tâm tính giữa bất chi bất giác lên biến hóa rất lớn. Dù coi như cùng hậu kỳ đại tu sĩ đối đầu, chỉ cần không phải Âu Dương Minh Nguyệt như thế nghịch thiên, cũng chưa chắc liền không có lực đánh một trận. Thật đánh không lại, toàn thân trở ra hẳn là cũng không phải việc khó gì. Tiểu bối, ta biết ngươi tu luyện qua thú tộc luyện thể thuật. Đồng thời rất coi đây là hào, vốn đại vương liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì là chân chính thú tộc luyện thể thuật? Lão ma sói tiếp cận tiêu phàm, hai tay mở ra, khớp xương lốp ba lốp bốp rung động, hai tay mười ngón tay. Trong chốc lát thật dài hai thốn, trở nên đen nhánh sáng bóng, lóng lánh như kim loại hàn quang, trên mờ u bàn tay cũng mọc ra đen nhánh nhung mau, từng cây dựng lên, cứng rắn như sắt. Cùng lúc đó, lão ma sói thân thể phảng phất đột nhiên trở nên rắn chắc rất nhiều, bắp thịt cả người phồng lên, một đôi thanh buồn bực sói trong mắt, nhiễm lên một tầng huyết sắc. Thanh mang lấp lánh, phải rồng giáp tại tiêu phàm thể đồng hồ nổi lên, phụt phụt âm thanh bên trong, màu xanh to lớn lân phiến, đem hai tay của hắn mờ u bàn tay đều bao trùm lên đến, tựa như hai cỗ giáp lưới. Tiêu phàm song quyền ở trước ngực trùng điệp đụng một cái, giáp trụ rầm rầm rung động, thân thể có chút hướng phía trước khom người, bày ra chém giết gần người tư thế, hừ lạnh một tiếng. Tới đi, tốt, ngược lại muốn xem xem, cái này trong 10 năm ngươi đến cùng dài tiến vào bao nhiêu. Tiếp chiêu, bóng đen lóe lên, trong hư không suy suy rung động, một con đen nhánh sát vuốt sói đã vào đầu vồ xuống. Một chảo này chẳng những cực nhanh vô so, mà lại lực đạo kinh người, xung quanh không khí phảng phất đều bị áp xúc tiêu phàm tựa hồ đưa thân vào bùn trong đàm, hành động nháy mắt trở nên chậm chạp rất nhiều. Tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, đối một chảo này chẳng quan tâm, thân thể bỗng nhiên đạn thẳng, một quyền hướng tam thủ ma lang bụng dưới ở giữa đảo quá khứ. Một chiêu này tại phàm tục võ thuật bên trong, tên gọi trực đảo Hoàng Long, chiêu thức đơn giản, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau, duy nhất chiến thắng chi đạo, chính là một cái nhanh chữ. Đoạt tại địch nhân trước đó, đi sau mà tới trước. Thật giống như vừa rồi sói xanh hóa thân đối phó thổ ma ngẫu đồng dạng sát vuốt sói bên trên bổ sung áp lực thật lớn đối tiêu phàm tựa hồ một chút tác dụng đều không có mảy may cũng chưa từng ảnh hưởng hắn hành động tốc độ ma thú thiên phú thần thông cố nhiên lợi hại nhục thân cực kỳ cường hãn nhưng cự linh tộc hai đại thiên phú thần thông tăng thêm vô cực long tượng công tiêu phàm toàn thân lực đạo mạnh sớm đã vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người ngay cả tam thủ ma lang cũng giật nảy cả mình trên mặt cực nhanh hiện lên một vòng không dám tin thần sắc từ khi hắn đặt chân hóa hình hậu kỳ cảnh giới về sau chém giết gần người, trừ năm đó chấn nhạc thần quân, còn từ chưa có người có thể cùng hắn lấy công đối công. Mà chấn nhạc thần quân bản thân cũng là thú tộc, nhục thân mạnh mẽ, không tại lão ma sói phía dưới, cảnh giới thậm chí so lão ma sói còn muốn hơi cao thêm một bậc, có thể cùng lão ma sói cứng đối cứng chém giết gần người, chính là đương nhiên. Nhưng trước mắt này tiểu bối, rõ ràng chỉ là một cái nhân loại tu sĩ, cho dù tu luyện qua một chút yêu thú luyện thể thuật, cùng chân chính thú tộc thiên phú thần thông nơi nào có cái gì có thể so tính hết lần này tới lần khác cái mới nhìn qua này nhã nhận nho nhã nhân loại tu sĩ, liền đoạt tại hắn phía trước, đi sau mà tới trước. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Tiểu thuyết đại hào môn sẽ tại quan phương WeChat trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung A, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra WeChat, điểm kích phải phía trên cộng hào tăng thêm bằng hiếu, lục soát công chúng hào Great cũng chú ý, tốc độ nắm chặt á. Trong lúc cấp bách, lão ma sói tay trái hướng bụng dưới trước chặn lại. Oanh tam thủ ma lang toàn thân rung mạnh, thân thể về sau liền lùi lại ba bước, trên mặt hiện lên một vòng đỏ thắm. Cùng lúc đó, tiếng len keng loạn hưởng, lại là sắt vuốt sói chộp vào vảy rồng giáp bên trên, từ vai trái một mực bắt đến sườn phải, dù là vảy rồng giáp cứng rắn vô so, cũng bị sắt vuốt sói cầm ra bốn đạo rõ ràng dấu vết, tiêu phàm chỗ cổ hiển lộ ra một tia dây đỏ, rách nứt ra, chảy ra mấy giọt máu trâu. Tam thủ ma lang hai mắt bỗng nhiên trợn to, trên mặt lộ ra hoàn toàn không thể tin thần sắc. Vảy rồng giáp cứng rắn, sắt vuốt sói vội vàng ở giữa, bắt không phá khôi giáp, cũng là thôi, tiêu phàm trên cổ rõ ràng cũng bị thương, lại chỉ cào nát như thế một tia tơ máu, chỗ sâu mấy khỏa huyết châu. Đây quả thực là xỉ nhục, lúc nào, nhân loại tu sĩ hoành luyện công phu, vậy mà so thú tộc cường hãn hơn rồi. Lão ma sói tự hỏi, lấy sắt vuốt sói chịu uy, coi như mình chịu lên một chút, cũng quyết không thể nhẹ nhàng như vậy. Thật tình không biết, lão ma sói trong lòng kinh ngạc tuyệt luân tiêu phàm càng là hít vào một ngụm khí lạnh, đưa tay đến cái cổ ở giữa nhẹ nhàng một vòng, nhìn thấy kia vết máu đỏ tươi, tiêu phàm con người bỗng nhiên co vào. Từ khi tu luyện cự linh tộc thiên phú thần thông đại thành về sau, cùng người chém giết, tiêu phàm cơ hồ còn chưa hề nhận qua tổn thương. Nhất là tổn thương tại người khác tay không tất sắt phía dưới. May mắn hắn đầy đủ cẩn thận, đem vảy rồng giáp mặc vào người, nếu hơi có chủ kiến, hiện tại chính là mở ngực mổ bụng vận rủi. Thịt ma thú thân mạnh mẽ, thực tế danh bất hư truyền tốt, khó lường, ngược lại là ta nhìn nhầm, lão ma sói lập tức đem ngực cuồn cuộn khí huyết ép xuống. Tiến lên ba bước, đứng tại tiêu phàm trước mặt, lạnh lùng nói, ánh mắt trở nên âm trầm vô so. Tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu, nói, các hạ không hổ là hóa hình hậu kỳ thú tộc, lĩnh giáo. Lời nói này phải 10 điểm thành khẩn, không có chút nào làm ra vẻ, cái này cũng rất tốt, lão phu đã thật lâu không có thống khoái đánh qua một trận, hôm nay liền hảo hảo cùng ngươi chơi đùa, ngươi tốt nhất đừng để vốn đại vương thất vọng. Lão ma sói rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, đem lòng tràn đầy kinh ngạc đều thu vào, trong hai mắt hỏa diễm hừng hực, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Thầy tốt bạn hiền cố nhiên hiếm thấy, cao minh đối thủ càng là khó tìm, xem chiêu, không đợi lão ma sói xuất thủ, tiêu phàm thân thể nhoáng một cái, liền đến phụ cận, một trường hướng lão ma sói eo sườn ở giữa cắt ngang quá khứ, xuất thủ nhanh như thiểm điện. Chính là cận thân đoàn đả lợi hại kỹ xảo, chỉ bất quá lúc này tiêu phàm, trên tay kinh lực mạnh, tốc độ xuất thủ nhanh chóng, nhận huyệt chi chuẩn. So sánh với tại phàm tục thế giới thời điểm, đâu chỉ vượt qua nghìn lần mười ngàn lần. Tam thủ ma lang cố nhiên thân thủ cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng lại chưa bao giờ tu tập qua thế giới phàm tục võ thuật, mắt thấy tiêu phàm tới xảo trá, không cần suy nghĩ, thân thể uốn éo. Sắt phốt sói quét ngang mà ra, nghênh đón tiếp lấy. Phanh, tam thủ ma lang rên lên một tiếng, phía bên trái một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống lại là đã rắn rắn chắc chắc chịu tiêu phàm một trường. Mây trắng ra tụ, tiêu phàm quát khẽ một tiếng, chiêu thứ hai đã ngay cả điểm mà ra. Loại này cận thân đoàn đả chiêu số, nhất chỗ lợi hại chính là dày đặc, chiêu thứ nhất đắc thủ, đến tiếp sau liền liên miên bất tuyệt theo sát đánh tới, khiến người hoa mắt, khó lòng phòng bị. Phanh 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 liên tiếp ba tiếng vang trầm trầm, tam thủ ma lang thân thể to lớn ở giữa không trung bay ra mấy trượng xa, một ngụm lão huyết kém chút phun tới vậy mà liên tiếp bị tiêu phàm đánh chúng bốn quyền, đừng bảo là sức hoàn thủ, ngay cả sức lực chống đỡ đều không có, thậm chí ngay cả tiêu phàm đến cùng như thế nào xuất thủ đều chưa từng thấy rõ ràng, liền một hơi chịu bốn phía. Cứ việc tiêu phàm mỗi một chiêu đều chưa từng dùng hết, uy lực chân chính vẫn chưa tới năm thành, nhưng cũng đủ lão ma xó chịu. Tam thủ ma lang lông xù trên mặt một mảnh đỏ thắm, cưỡng ép đem phun lên cổ họng máu tươi nuốt trở vào, gắt gao tiếp cận tiêu phàm, hai mắt như muốn phun ra lửa. Vô cùng nhục nhã, chân chính vô cùng nhục nhã. Thế mà lại phát sinh tình hình như vậy, lão ma sói nằm mộng cũng nghĩ không ra. Xem chiêu, tiêu phàm không đợi hắn thở ra hơi, lại là quát khẽ một tiếng, bóng người nhoáng một cái, liền lấn người mà tiến vào, một quyền đánh ra, quyền thế biết bao phiêu miểu. Tiểu bối, chưa có cản rỡ, tam thủ ma lam một tiếng quát trói tai, không tránh không né, đón tiêu phàm liền xông tới, đối tiêu phàm một quyền kia không thèm để ý, sắt vuốt sói vung lên, một chảo cầm ra, làm vậy mà là đồng quy vô tận đấu pháp. Đường đường hóa hình hậu kỳ ma tôn, đối mặt một cái vẻn vẹn chỉ có nguyên anh trung kỳ nhân loại tu sĩ, lại sử xuất dạng này vô lại đấu pháp. Ngay tại thiết quyền sắp đánh chúng tam thủ ma lang mặt nháy mắt, lão ma thân sói tử nhoáng một cái, cái cổ ở giữa một viên thanh buồn bực đầu sói bỗng nhiên biến mất vô hình, lập tức một đầu chiều cao hai trượng sói xanh, ở bên cạnh hắn nổi lên, lập tức hướng tiêu phàm nhào tới. Bất quá cùng vừa mới khác nhau, đầu này sói xanh chỉ có một cái nhàn nhạt hư ảnh, trên thân cũng mảy may đều không có linh lực ba động, phảng phất căn bản chính là một loại ảo giác. Phanh một tiếng, bị vảy rồng giáp bao vây lấy thiết quyền, trùng điệp đánh chúng tam thủ ma lang mặt, công bằng, chính xác cực dai. Ngay tại thiết quyền lấy thịt nháy mắt, tiêu phàm bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, thầm kêu một tiếng không tốt. Rõ ràng đứng ở trước mặt mình tam thủ ma lang, có máu có thịt, lại bỗng nhiên biến thành một bộ huyễn tượng, bị tiêu phàm quyền phong quét qua, lập tức vỡ ra, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm bạch quang, tiêu tán thành vô hình. Tại cái này nhìn cân treo sợi tóc nháy mắt, lão ma sói thi triển ra thay mật đổi đào tuyệt chiêu. Vốn chỉ là một cái nhàn nhạt hư ảnh sói xanh, bỗng nhiên hóa là thực thể, trên thân bộc phát ra hóa hình hậu kỳ ma tôn trùng thiên uy thế, thân thể tăng vọt, nháy mắt liền hóa thành thân cao 10 trượng ma thú, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Tiêu Phàm vào đầu bổ nhào xuống tới. Tiêu Phàm phía bên trái chấp nhoáng, vội vàng ở giữa, đây đã là hắn có thể làm ra duy nhất phản ứng. Sói xanh thế tới thực tế quá nhanh, ngay sau đó, tiêu phàm chỉ cảm thấy ngực đau xót, chân đứng không vững, cả người đều bay ra ngoài, đằng vân giá vụ, bay thẳng ra mấy trượng bên ngoài, mới miễn cưỡng đứng vững bước chân, miệng hơi mở, một ngụm máu tươi phun ra. Vảy rồng giáp cứng rắn vô so, cố nhiên ngạnh sinh sinh đứng vững sói xanh lợi trảo, miễn đi mở ngực mổ bụng nguy hiểm, nhưng sói xanh trên vuốt bám vào to lớn cự lực khôi giáp lại vô luận như thế nào khó mà tiêu trừ. Bất luận cái gì phòng ngự tính pháp bảo, đều có cực hạn. Hư, tiểu bối, thân cao 10 trượng sói xanh gấp gáp co lại nhỏ đến khoảng 2 trượng, đảo mắt lại hóa thành tam thủ ma lang bộ dáng, lạnh lùng tiếp cận tiêu phàm, trong mắt bắn ra lãnh khốc quang mang, cũng có đại thù được báo khoai ý. Bị tiêu phàm ngay cả đánh bốn quyền vô cùng nhục nhã. Cái này mới thoáng có thể thư giải. Tiêu phàm đưa tay đem vết máu ở khóe miệng chậm rãi lau đi, trong mắt cũng bịt kín một tầng huyết sắc. Tam thủ ma lang hai mắt một mực chăm chú vào tiêu phàm trên mặt, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, cái cổ bên trái đầu sói một trận mơ hồ, lại lại huyễn hóa thành hai trượng lớn nhỏ sói xanh, như trước vẫn là như là huyễn tượng, như ẩn như hiện. Trên thân không có chút nào linh lực ba động lộ ra. Ngay sau đó, tam thủ ma lang cái cổ phía bên phải đầu sói lại là một trận mơ hồ, còn thứ hai sói xanh huyễn hóa mà ra, cùng bên trái thanh sói, như thật sự là huyễn không có chút nào linh lực ba động. Tiểu bối, từ khi lão phu luyện thành cái này ba huyến thân về sau, ngươi là người thứ nhất để ta thi triển nhân loại tu sĩ lão ma sói lạnh lùng quát, trong mắt khát máu thần sắc càng sâu. Đừng nói nhảm, tới đi, tiêu phàm thân thể có chút huấn lượn, song quyền ở trước ngực trùng điệp va chạm, quát, hào tiểu tử, thật có dũng khí, lão ma sói thực tế không nghĩ tới, tiêu phàm lúc này còn không chạy, thế mà còn muốn cùng hắn so chiêu xem ra này nhân loại tiểu bối ôn tồn lễ độ chỉ là bên ngoài đồng hồ, ở sâu trong nội tâm. Kiên cường cực kỳ, giết, tam thủ ma lang lập tức quát khẽ một tiếng, ba đạo nhân ảnh, đồng thời hướng tiêu phàm bổ nhào qua. Tại ba đạo nhân ảnh di động nháy mắt, nguyên bản nhìn qua giống như là huyến tượng hai đầu sói xanh, đồng thời bộc phát ra trùng thiên uy áp, cùng tam thủ ma lang bản thể đồng dạng, đều đều trở thành hóa hình hậu kỳ ma tôn, dù là tiêu phàm đem thiên nhãn thần thông vận chuyển đến cực hạt, thần niệm toàn bộ triển khai, cũng không có cách nào phân biệt ra, đến cùng kia một bộ mới là lão ma sói chân thân. Một cô ý lạnh, bỗng nhiên từ tiêu phàm xương đuôi chỗ bay lên, lập tức truyền khắp toàn thân. Ba tên hóa hình hậu kỳ ma tôn, dù coi như tiêu phàm tự tin đi nữa, cũng quả quyết không dám lấy một địch ba, đồng thời cùng ba tên hóa hình hậu kỳ ma tôn đối đầu. Mặc dù hắn biết rõ, cái này ba bộ huyễn thân bên trong, chỉ có một bộ là thật. Nhưng muốn mạng chính là, hắn không biết cái kia một bộ mới là thật một trận gợn nước không gian ba động hướng bốn phía vặn vẹo mà đi. Tiêu phàm thân thể, tại nguyên chỗ mất đi bóng dáng. Ba huyễn thân đồng thời đánh chúng tiêu phàm vừa mới đứng chỗ đứng, lại rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Tiêu phàm thân thể, trong nháy mắt tại cách đó không xa nổi lên. Thuấn di thuật, tam thủ ma lang hừ lạnh một tiếng, thanh âm đồng thời từ ba bộ huyễn thân bên trong truyền ra, như trước vẫn là phân biệt không ra cái gì. Tiểu bối, coi là dựa vào chỉ là thuấn di thuật, liền có thể từ ta cái này ba huyễn thân cái thế thần thông phía dưới trốn được tính mệnh A. À. Đừng nằm mơ, nạp mạng đi, một tiếng quát lớn, ba đạo nhân ảnh bỗng nhiên tách ra, hướng tiêu phàm đánh tới. Cùng vừa rồi đồng dạng, ba bộ huyễn thân đều lộ ra hóa hình hậu kỳ khủng bố linh áp, phân không rõ thật giả chủ thứ, động tác nhanh như thiểm điện. Suy, xé vài thanh âm truyền ra, ba huyễn thân đem tiêu phàm phá tan thành từng mảnh, lại chỉ là một cái hư ảnh, ở giữa không trung vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành đầy trời điểm sáng, như vậy tiêu tán. Ngay tại tam thủ ma lang dưới chân, một nói bóng người màu trắng, như mũi tên, hướng phía dưới trong rừng rậm kích bắn đi, chính là lấy huyễn thuật né tránh ba huyễn thân công kích tiêu phàm. Mắt thấy không cách nào phá giải tam thủ ma lang ba huyễn thân thần thông, tiêu phàm không chút do dự, co cẳng liền chạy. Đã đánh không lại, vậy liền tẩu vi thượng kế, muốn chạy, tam thủ ma lang giận tím mặt, dưới chân độn quang cùng một chỗ, không chút do dự liền đuổi theo đánh tới mức này, hắn tuyệt đối không thể cho phép tiêu phàm lại từ trên tay mình chuồn mất. Này nhân loại tiểu tử, chẳng những buộc hắn sử xuất ba huyễn thân mạnh nhất thần thông, thậm chí còn một hơi ngay cả đánh hắn bốn quyền nhiều, kém chút đánh cho hắn trọng thương nôn ra máu. Đây là trước nay chưa từng có sỉ nhục, tam thủ ma lang tại thế giới dưới mặt đất xương tôn xương tổ, chưa hề bị thua thiệt như vậy. Nếu là lại để cho này nhân loại tiểu tử chạy mất, lão ma sói chính mình cũng không thể tha thứ mình. Truy, truy sát đến cùng nhất định phải đem tiểu tử này bắt lấy, lại từng ngụm, tinh tế nhấm nháp hắn tư vị. Nghĩ đến nhất định mỹ diệu vô so, tiểu thuyết đại hào môn sẽ tại quan phương uy trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung A, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra uy điểm kích phải phía trên cộng hào tăng thêm bằng hiếu, lục soát công chúng hào Great cũng chú ý, tốc độ nắm chặt á. Tiêu phàm thân hình lóe lên, không có vào trong núi rừng rậm, không thấy bóng dáng. Hư, thuật độn thổ, tam thủ ma lang cười lạnh, khóe miệng hiện lên khinh thường thần sắc. Cùng tiêu phàm giao thủ thời điểm, lão ma sói liền đã biết, tiêu phàm chủ tu chính là thổ thuộc tính công pháp, mặc dù hắn lại là thúc đẩy lôi điện, lại là tinh viêm chi lực, tựa hồ mọi thứ tinh thông, nhưng trên người hắn phát ra khí tức, lại rõ ràng là hậu thổ thần công, điểm này, tuyệt sẽ không sai. Bây giờ mắt thấy không địch lại, liền nghĩ lấy thuật độn thổ bỏ trốn mất dạng, 10 điểm hợp lý lão ma sói đương nhiên sẽ không để hắn đã được như nguyện. Trung quanh nơi này trong vòng mấy trăm dặm đều bị hắn thần niệm chi lực bao trùm, cũng không có cái khác tu sĩ cấp cao chính là trí cao giai thú tộc khí thức, có thể khẳng định không có cái gì mai phục. Bởi vậy tam thủ ma lang không hề cố kỵ, bám đuôi mau chóng đuổi, hướng trong rừng rậm kích bắn đi. Vừa mới vừa đứng vững thân thể, lão ma mặt sói sắc liền hơi đổi. Huyễn trận tại không trung nhìn xuống, nơi này là một chỗ rừng rậm, đến trong rừng, lại chỉ thấy chim hót hoa nở, thảo trường oanh phi, cầu nhỏ nước chảy, một phái nông ra cảnh trí. Tam thủ ma lang trong đầu, lập tức liền hiện ra hắc lân lúc rời đi tình hình. Lúc ấy cũng không phải rất để ý, chỉ cần tiêu phàm không có chạy mất liền thành, bây giờ nghĩ lại, con vật nhỏ kia nhưng thật ra là trước một bước chạy đến nơi đây đến bố trí huyễn trận. Nói như vậy, tiêu phàm ngay từ đầu không có ý định đào mệnh, mà là muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến, thậm chí là muốn lấy tính mạng của hắn. Khẩu vị thật là lớn, tiểu bối, người khó nói không rõ, huyễn trận muốn vây khốn lão phu. Chỉ là si tâm ảo tưởng A, à. tam thủ ma lang cười lạnh một tiếng, ba cái đầu đồng thời hé miệng đến, phun ra ba cỗ hôi chua mục nát máu, hướng ba cái phương hướng khác nhau phun ra mà đi. Chỉ nghe suy suy thanh âm loạn hưởng, mục nát máu bao trùm chỗ, mặc kệ là hoa cỏ cây cối. Hay là cầu nhỏ nước chảy, đều bốc lên ra trận trận khét lẹt khói đen, vặn vẹo mấy lần, liền là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lộ ra màu vàng nâu khô cứng thổ địa. a à, hư giữa không trung truyền đến hắc lân thanh âm kinh ngạc lấy mục nát máu phá giải huyễn trận đây là hắc lân lần đầu kiến thức cũng là mới mẻ. bất quá tam thủ ma lang rõ ràng cũng xem thường cái này huyễn trận uy lực. từ khi hắc lân đặt chân hóa hình kỳ cảnh giới về sau tại trên trận pháp tạo nghệ đột bay mãnh tiến vào tựa hồ rất nhiều có quan hệ trận pháp chi thức đột nhiên liền chui vào trong đầu của nàng vô sự tự thông suy nghĩ cẩn thận cái này kỳ thật chỉ là một cái hậu tích bạc phát quá trình. Cùng tiêu phàm ngày đêm ở chung, pháp trận tri thức sớm đã giữa bất chi bất giác khắc sâu tại trong đầu của nàng, chỉ là muốn đợi nàng đột phá 10 cấp về sau. Linh trí mở rộng, những vật này mới có thể thật biến hóa để cho bản thân sử dụng. Yêu thú hóa hình, thay đổi lớn nhất ngay tại linh trí phương diện, lấy một nát máu xé mở huyến trận về sau, tam thủ ma lang nhanh chân hướng về phía trước. Hắn đã tại huyến trận nào đó cái phương vị, cảm nhận được tiêu phàm khí tức cái này cùng thần niệm chi lực không quan hệ, chính là làm ma thú thiên phú bản năng. Nhân loại tu sĩ bản năng, còn lâu mới có được dạng này nhanh nhẹn, chỉ cần bắt được kia họ tiêu tiểu bối, liền đại công cáo thành. Cái khác hết thảy, đều không cần để ý, nhưng mà vừa mới phóng ra mấy bước, tam thủ ma lang biến sắc, trước mắt vậy mà lại xuất hiện đình viện cảnh đẹp, đình đài quán tạ, khúc kính thông u. Thật to gan, tam thủ ma lang giận tím mặt, chỗ cổ lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, một cỗ khí thức kinh khủng bỗng nhiên bắn ra, hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Cỗ huy áp này chi khí cũng không phải là thực thể, không thể trực tiếp đả thương người, nhưng tam thủ ma lang thân là hóa hình hậu kỳ đại ma tôn, cỗ này vương giả chi khí, đối bất luận cái gì so hắn cấp bậc thấp yêu thú ma thú, đều có cực mạnh áp bách chi lực, khiến người kìm lòng không được trong lòng sinh ra sợ hãi. Khớp xương một trận lốp ba lốp bốc loạn hưởng, một đôi sắt vuốt sói gần cốt bên ngoài lồi, lông tóc như sắt, siêu siêu hai tiếng, hai đạo đen nhánh chảo ảnh hướng bên trái đằng trước giao nhau mãnh bổ mà đi. Tại phương hướng kia, có một cái tinh xảo đình nghỉ mát, một chỗ màu trắng giả sơn. Chảo ảnh quá khứ, xé vải chi tiếng vang lên, giả sơn cùng đình nghỉ mát đều bị xé thành mảnh nhỏ, một trận gợn nước vặn vẹo về sau, trước mắt thông suốt lộ ra một đầu u ám thông đạo, ôm hết thô cổ thụ chọc trời, thình lình ngay trước mắt. Lấy man lực bài trừ huyễn trận, mặc dù cho tới bây giờ đều không phải chính đồ, nhưng man lực lớn đến trình độ nhất định, thường thường lại là phá giải huyễn trận trực tiếp nhất mau lẹ nhất phương thức. Lão ma sói ngẩng đầu ưỡn ngực, nhanh chân hướng về phía trước. Lần này, lão ma sói không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, mấy bước liền đi ra huyễn trận, đi tới cổ mộc che trời trong rừng rậm, sương mù lượn lờ, dưới chân là thật dày cành khô lá cây, đạp lên kéo kẹt kéo kẹt rung động. Tại dạng này nguyên thủy trong rừng rậm, tự nhiên không có đã có sẵn con đường có thể đi, lão ma sói lại không chút do dự, trực tiếp hướng bên trái đằng trước sải bước đi đi, mặc kệ phía trước có đồ vật gì cản đường sắt vuốt sói vừa nhấc lập tức oanh vì bột mịn ôm hết thô đại thụ như là đồ chơi bị nhổ tận gốc ném ra ngoài thật xa tiêu phàm khí tức liền tại phía trước lão ma sói tin tưởng mình bản năng trực giác tuyệt sẽ không sai cũng xác thực không sai tiêu phàm ngay tại mấy trượng bên ngoài đứng tại một gốc cây khổng lồ cổ dưới cây toàn thân khoác chỉ có một đôi mắt từ trong mũ giáp lộ ra nhàn nhạt, nhạt nhìn xem lão ma sói không có chút rung động nào, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc ý sợ hãi. Tiểu bối, mặc kệ ngươi như thế nào quỷ kế đa đoan, lần này ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão ma sói cuồng cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái, cái cổ ở giữa hai viên đầu sói một trận mơ hồ vặn vẹo, hai đầu sói xanh ở bên người hắn nổi lên, cương nha thiết chảo, lông tóc dựng đứng, gắt gao tiếp cận tiêu phàm. Ba trên thân người đều tản mát ra hóa hình hậu kỳ khí tức cường đại. Tam thủ ma lang không trần chờ, ba huyễn thân thần thông vừa vừa thi triển ra, liền gào thét một tiếng, ba huyễn thân từ phương hướng khác nhau, đồng thời hướng tiêu phàm bổ nhào mà đi. Nhìn tiểu tử này còn chạy trốn nơi đâu, coi như hắn thật nghĩ thi triển thuật độn thổ đào tẩu, lão ma sói từ lâu có chuẩn bị, tuyệt sẽ không để hắn được như ý. Tiểu tử này đã thân hãm tuyệt cảnh bên trong, rốt cuộc không đường có thể trốn. Suy 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 liên tiếp dày đặc xé vải chi tiếng vang lên, tại ba huyễn thân hợp kích phía dưới, tiêu phàm thân thể, nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ hay là huyễn thuật lần này tam thủ ma lang là thật giật mình nếu như nói huyễn thuật có thể mê hoặc cặp mắt của hắn nhưng tiêu phàm khí tức lại là giả mạo không đến cái dạng gì huyễn thuật có thể lừa gạt qua thiên phú của hắn bản năng chỉ tiếc bí mật này hắn là không có cơ hội đi khai quật tại tiêu phàm thân thể bị triệt để xé nát nháy mắt tam thủ ma lang cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm cỗ khí tức này chi khủng bố vượt xa hắn dĩ vãng gặp phải bất kỳ lần nào nguy hiểm quả là tại để hắn trong lòng lập tức dâng lên một loại sắp vẫn lạc dự cảm bất tường. Tại tiêu phàm huyễn ảnh biến mất địa phương, cây kia ôm hết thô cổ thụ bên trong, một đoàn hào quang sáng tỏ thấu thể mà ra, tại cỗ này quang mang chiếu dọi phía dưới, cành lá rậm rạp cổ thụ một chút xíu biến mất không còn tâm tích, lộ ra một viên nắm đấm lớn tiểu nhân kim sắc viên cầu, kia cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, chính là từ cái này kim sắc viên cầu bên trong thấu bắn ra. Nguyên lai like hắn còn tại huyễn trong trận. Hắc Lân chỉ là để hắn cảm giác mình đã đi ra huyễn trận. Đây mới thực sự là Cao Minh huyễn trận, để người lâm vào bên trong ảo cảnh còn không tự biết. Bất quá trong lúc này, lão ma sói đã không có tâm tư cũng không có thời gian đến kinh ngạc cái này huyễn trận cao minh thần kỳ, mặc dù hắn không biết cái này kim sắc viên cầu rốt cuộc là thứ gì, có một chút lại là minh bạch không sai nếu không chạy, liền ngay cả chạy trối chết cơ hội đều không có. Ba huyễn thân hợp mà vì một, thân thể nhoáng một cái, liền phía bên phải bên cạnh kích bắn đi chỉ tiếc dưới tình thế cấp bách hắn lại quên một sự kiện giờ này khác này hắn còn tại huyễn trong trận hắn cảm nhận được khí thức nguy hiểm cố nhiên là thật nhưng tận mắt thấy cái này đoàn ánh sáng sáng cái này kim sắc viên cầu chưa hẳn liền là thật hắn thân thể vừa mới bắn ra mấy trượng bên ngoài viên kia kim sắc viên cầu bỗng nhiên liền từ bên người của hắn xông ra âm vang một tiếng kim sắc viên cầu vỡ ra quang hoa chướng mắt tiếng sét đánh bên trong vô số kim quang lóng lánh lôi điện hướng bốn phương tám hướng bạo liệt mà ra trong khoảnh khắc tam thủ ma lang thân thể to lớn liền bị muôn vàn lôi điện bao khỏa trong đó hãm thân tại trong biển sấm sét xa xa huyễn trận một bên tiêu phàm cùng hắc lân đứng sóng vai nhìn xem đây hết thảy a à, xong rồi phích lịch nổ vang hắc lân kìm lòng không đặng vỗ tuyết trắng tay nhỏ kiều thanh kêu lên cái mũi thẳng tắp phỉnh lên lộ ra cực kỳ đắc ý chủ nhân người thật thông minh, biết dùng Hạo Dương Lôi Châu tới đối phó cái này lão ma vương. Hạo Dương Lôi Châu, nguyên lai là Hạo Thiên Tông đòn sát thủ này. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, dù sao những này Hạo Dương Lôi Châu cũng là nhặt được, khỏi phải ngu sao mà không dùng. Tổng đặt ở chữ vật vòng tay bên trong, cũng là lãng phí cho tới bây giờ. Tiêu Phàm hết thảy thu thập qua ba tên Hạo Thiên Tông nguyên anh trưởng lão, Tô Thiên Phong, Âu Dương Uy, Tần trưởng lão, đều đều là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chữ vật vòng tay bên trong đều cất giữ lấy hạo dương lôi châu. Âu dương uy thân làm hạch tâm trưởng lão, chữ vật vòng tay bên trong hạo dương lôi châu chừng ba viên nhiều, quả nhiên là tài đại khí thô cực kỳ. Cái này hạo dương lôi châu uy lực mặc dù kém xa ly hỏa đạn, nhưng ở bất ngờ không để phòng chúng vào, nhưng cũng tuyệt không dễ chịu, không chết cũng bị thương. Tam thủ ma lang vừa thi triển ra ba huyễn thân thần thông, tiêu phàm lập tức minh bạch, cứng rắn tiếp tục đấu, mình tuyệt không phải cái này lão ma sói đối thủ, lúc này bước ra mà đi. cái này hảo dương lôi châu uy lực mặc dù rất lớn, nếu như không có không gian của ngươi thần thông cùng tiên tử tỷ tỷ giáo cho huyễn ảnh của ngươi phân thân thuật, muốn để cái này lão ma vương thượng khi cũng không dễ dàng đâu. chủ nhân, ta nhìn không gian của ngươi thần thông càng ngày càng tinh thông, lúc nào dậy một chút ta a. À. hắc lân ôm lấy cánh tay của hắn lay động mấy lần, kiều thanh nói. tiêu phàm cười vuốt vuốt nàng đen nhánh tóc đen, nói, mặc kệ là cái gì chỉ cần ngươi muốn học ta đều sẽ dạy ngươi a à. chủ nhân ngươi thật tốt hắc lân lập tức nhón chân lên mân mê đỏ trói bờ môi tại trên mặt hắn hôn một cái tiêu phàm cười lắc đầu lúc này xa xa kim sắc phích lịch dần dần tiêu tán một tiếng nổi giận đến cực điểm tiếng giống chuyển đến ngay sau đó một đầu thân cao mấy trượng toàn thân xám xanh mọc ra ba cái đầu cự lang từ trong rừng rậm phóng lên tận trời mang theo toàn thân vết thương cùng khiến người buồn nôn khét lẹt mùi hướng phía tây bắc hướng kích bắn đi Ừm, tiêu phàm nụ cười trên mặt lập tức thu liếm, ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Cơ hồ là bị hạo dương lôi châu chính diện đánh trúng, hoàn toàn tiếp nhận hạo dương lôi châu toàn bộ uy lực, lại còn không đủ để diệt sát cái này lão ma sói, còn có thể cấp tốc đào mệnh. Hóa hình hậu kỳ đại ma tôn, quả nhiên không hề tầm thường. Tiểu thuyết đại hào môn sẽ tại quan phương uy chat trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung A, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra WeChat, điểm kích phải phía trên cộng hào tăng thêm bằng hiếu, lục soát công chúng hào Gret cũng chú ý, tốc độ nắm chặt á. Từng tiếng càng chim hót, thẳng tới cửu tiêu, trên trời cao, một đoàn lộng lẫy vô so ánh lửa cháy hừng hực, đem nửa phía bầu trời đều chiếu màu đỏ bừng. Đối chuyện này hình, tiêu phàm rất quen thuộc, hắn đã từng tận mắt chứng kiến qua một lần. Hạo thiên tông đại trưởng lão Âu Dương Minh Nguyệt, tiêu phàm không khỏi sửng sốt, Âu Dương Minh Nguyệt làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi. Đúng lúc này, một đạo tinh xảo kim sắc thiểm điện, từ cực cao trên bầu trời tuôn trào mà xuống, mỗi xẹt qua một đoạn hư không, thiểm điện liền thô to một phân, thật giống như không ngừng đang hấp thu trong không khí năng lượng, lớn mạnh tự thân. Trong nháy mắt, như là ngón tay mảnh khảnh kim sắc thiểm điện, liền trở nên thô hơn vạc nước, khoảnh khắc đến tam thủ ma lang trước mắt. Lão ma sói giật nảy cả mình, ám kêu không tốt, dẫm chân xuống, về sau bay ngược. Ầm ầm một tiếng, thô to kim sắc thiểm điện bỗng nhiên tản ra, hóa thành một chương dày đặc lưới điện, vào đầu bao phủ xuống. Đoạn thời gian trước, tiêu phàm cùng hạo thiên tông cùng hạo nhật môn tu sĩ cấp cao liên tiếp giao thủ, đối hạo dương thần lôi cùng bàng chi truyền thừa hạo nhật thần lôi, có thể nói mà biết rất nhấm, mấy tên đại tu sĩ thi triển đến dương thần lôi, quả thật uy phong huyền hách, khó mà đối đầu. Nhưng cho tới bây giờ không ai, lại có thể sắp tới dương thần lôi trưởng khống đến như thế thần mà minh chi tình trạng. Hơn nữa còn là một nữ nhân, tam thủ ma lang phản ứng dù nhanh, dù sao bản thân bị trọng thương, rốt cục vẫn là bị điện giật lưới bao phủ nó hạ. Kim sắc phích lịch sen lẫn bên trong, tam thủ ma lang gào thét như sấm. Oanh, trong tiếng nổ, toàn thân máu thịt be bét, trái đen một mảnh ba thủ sói xanh từ lưới điện bên trong lao nhanh mà ra. Bất quá lúc này lão ma sói, khí tức giảm nhiều, sớm đã không có hóa hình hậu kỳ khủng bố linh áp, nhìn xem chỉ có vừa mới đặt chân hóa hình trung kỳ tiêu chuẩn. Thương thế chi trọng, tột đỉnh nhất là muốn mạng chính là, lớn sói xanh từ lưới điện bên trong một sông tới, liền lần nữa cảm nhận được một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng. Cỗ khí tức này là hủy diệt tính. Dưới sự kinh hãi, lão ma sói vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu, một cái kim quang lóng lánh như ý bảo tháp, hóa thân mấy trượng chi cự, một đoàn đường kính hơn một trượng to lớn lôi cầu, tại bảo tháp dưới đáy thành hình, còn không có cùng lão ma sói nghĩ được rõ ràng. Liền nghe được phích lịch một tiếng, to lớn thiểm điện oanh kích mà hạ, tam thủ ma lang chỉ tới kịp kinh hô nửa tiếng, liền im bặt mà dừng, toàn bộ thân hình đều bao phủ tại lôi điện bên trong, ngay sau đó. Ma lang thân thể khổng lồ vô thanh vô tức vỡ ra, tại hồ quang điện bên trong vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm cho tàn, tiêu tán thành vô hình. Điện quang lướt qua, chỉ còn lại có một cái màu đen chữ vật vòng tay cùng một viên nắm đấm lớn tiểu nhân màu nâu đen nội đan. Đầu này có thể so với nhân loại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hậu kỳ đại ma tôn, cứ như vậy vẫn lạc tại lôi điện chi lực hạ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có cái này khu khu hai dạng đồ vật. Tiêu phàm vùng ống tay áo lên, không chút khách khí liền đem chữ vật vòng tay cùng màu nâu đen nội đan bỏ vào trong túi. Hắn thân ra cố nhiên phong phú, hóa hình hậu kỳ ma thú nội đan. Lại còn chưa bao giờ thấy qua, càng không được cất giữ. Vô luận là ở đâu bên trong, đây đều là cực độ nghịch thiên chi vật. Bình thường đến nói, hóa hình hậu kỳ ma thú hoặc là yêu thú, so cùng gia nhân loại hậu kỳ đại tu sĩ còn phải mạnh hơn ba phân. Đương nhiên, giống Âu Dương Minh Nguyệt dạng này đại tu sĩ, là một ngoại lệ. Tiêu phàm vừa diệt giết tam thủ ma lang, chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, trước mắt hồng quang lóa mắt, Âu Dương Minh Nguyệt đạp trên hạo dương chim, đã đến trước mặt, toàn thân dục hỏa hạo dương trên lưng chim, Âu Dương Minh Nguyệt tóc trắng bay múa, tay áo tung bay, trần trụi một đôi trắng bóc gót sen, tuyệt đại phong hoa. Đến mức ngay cả tiêu phàm đều kém chút hoàn toàn coi nhẹ hạo dương thân chim bên cạnh đứng thẳng giữa không chung một người đàn ông tuổi trung niên. Đại trưởng lão, tiêu phàm ôm quyền vái chào trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc chi ý. Thực tế không nghĩ tới, sẽ tại cái này cực tây vắng vẻ chi địa nhìn thấy Âu Dương Minh Nguyệt, lại không biết vị này hạo thiên tông đại trưởng lão nghìn dặm xa xôi đuổi tới nơi này, có gì muốn làm. Tiêu đạo hiếu, 10 năm ước hẹn đảo mắt đem giới, người không tại Kim Châu thành hảo hảo tu luyện, tăng cao tu vi, lại chạy đến cái này nhạc tây địa khu tới làm cái gì. Còn cùng một đầu hóa hình hậu kỳ ma thú tranh đấu, vạn nhất xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhưng từng vì thân nhân của ngươi đệ tử nghĩ qua hậu quả a à. Âu Dương Minh Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái, từ tốn nói, ngữ khí có chút không vui. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói, chết sống có số nguyệt tiên tử, đây chính là ngươi nói vị kia vô cực môn tiểu hữu a à. Đứng tại hạo dương chim bên người nam tử trung niên, mỉm cười hỏi. Cái này người đàn ông tuổi trung niên chừng 40 tuổi, một bộ thanh bào, ba tròm dâu dài, phiêu nhiên có suốt trần thái độ, một chút nhìn sang, vậy mà không cách nào nhìn ra tu vi của hắn sâu cạn, anh hoa nội liếm. Tiêu phàm lấy làm kinh hãi, lấy hắn dưới mắt thần thức cường đại, mảy may cũng không tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ phía dưới, lại không cách nào nhìn ra trung niên nam tử này tu vi thật sự, quả nhiên là trước nay chưa từng có chuyện lạ. Đủ thấy vị trung niên nam tử này cường đại, đã vượt qua suy đoán của hắn bên ngoài. Đối với hắn xuất thủ diệt sát hóa hình hậu kỳ ma lang, trung niên nam tử này ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút, tựa hồ cảm thấy 10 điểm đương nhiên hóa hình hậu kỳ đại ma tôn, tại trong mắt người khác, tự nhiên là cao cao tại thượng siêu cấp cường giả, ở trong mắt người nọ, cũng chỉ bình thường thôi, ngược lại kém xa tiêu phàm như vậy gây nên hứng thú của hắn. Tiêu phàm bận biểu tức hai tay ôm quyền làm lễ, khách khí nói, chính là tại hạ vô cực môn tiêu phàm, chưa dám thỉnh giáo bạn cao tính đại danh. Nam tử trung niên tay vuốt dâu dài, mỉm cười nói, tiểu hữu khách khí, tại hạ tây phong núi hỗn nguyên xem một tên nhàn tản người, các đạo hữu nâng đỡ, sưng hô một tiếng hỗn nguyên thượng nhân, Thực tế là không dám nhận Hỗn Nguyên thượng nhân. Lần này, Tiêu Phàm là mạnh mẽ kinh hãi, mặc dù Lệ thú sơn mạch đợi 30 năm lâu, hắn đối nhạc Tây địa khu tu chân giới, kỳ thật không phải quá quen, rất nhiều thành danh đã lâu nguyên anh tu sĩ, Tiêu Phàm đều chưa từng nghe nói tới đại danh của bọn hắn. Nhưng Hỗn Nguyên thượng nhân tuyệt đối là một ngoại lệ, bởi vì Hỗn Nguyên thượng nhân chính là nhạc Tây địa khu công nhận cực Tây chi địa đệ nhất cao thủ. Bởi vì chỗ vắng vẻ, tài nguyên khuyết thiếu, toàn bộ nhạc tây địa khu nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay hỗn nguyên thượng nhân chính là trong đó nổi danh nhất đại tu sĩ thành danh sớm nhất cảnh giới tối cao tu là mạnh nhất danh sưng nhạc tây địa khu đại tu sĩ đệ nhất đây là công nhận nhiều năm trước tới nay từ không có người đối thuyết pháp này đưa ra qua bất kỳ dị nghị gì bất quá hỗn nguyên thượng nhân trời sinh tính đạm bạc đối cuồn cuộn hồng trần bên trong hết thảy thấy rất nhạt cho tới nay đều là một người cô đơn chưa hề khai tông lập phái Sưng Tôn Sưng Tổ có lẽ cũng thu qua một hai tên đệ tử, lại cơ hồ không người biết được, tại tu chân giới điệu thấp tới cực điểm. Hỗn Nguyên thượng nhân ngày bình thường chỉ ở xem bên trong tu luyện, rất ít hỏi đến ngoại sự, rất ít bên ngoài ở giữa lộ diện. Cho nên nhạc Tây quốc đa số tu sĩ, đối Hỗn Nguyên thượng nhân đều chỉ là nghe tiếng, từ không thấy mặt. Hỗn Nguyên thượng nhân ở Tây Phong núi, thực tế sớm đã trở thành nhạc Tây địa khu cấm địa, không có bất kỳ người nào có can đảm vì tiện xông vào hỗn nguyên thượng nhân không hỏi ngoại sự chưa chắc người nào đều có thể tùy tiện mạo phạm hắn đối với một tên công nhận đệ nhất cao thủ hay là kính cần cẩn thận mới là tốt không cần thiết cầm tính mạng của mình đi dò xét tính tình của hắn lại không nghĩ tới vị này nhạc tây địa khu đệ nhất cao thủ vậy mà cùng âu dương minh nguyệt là bạn tốt tiêu phàm gặp qua thượng nhân tiêu phàm cung cung kính kính ôm quyền vái chào giọng nói vô cùng nó chân thành hỗn nguyên thượng nhân mỉm cười khoát tay nói tiêu đạo hữu không cần đa lễ lúc trước Nguyệt tiên tử cùng ta cho tới đạo hiếu, ta còn có chút không tin. Dù sao quý môn ngàn năm trước phát sinh khiến người bóp cổ tay đại sự. Đã rất nhiều năm chưa từng thấy đến chính tông vô cực môn đệ tử tu luyện tới đạo hữu bây giờ cảnh giới. Bất quá về sau nghe nói đạo hữu tại ma diễm thành xuất lĩnh nhạc Tây quốc đồng đạo chống cự ma thú xâm chiếm, tại hạ lập tức liền tin. Không hổ là là chính tông nhất vô cực truyền thừa, hiệp can nghĩa đảm, hảo hảo khiến người bội phục. Nói, hỗn nguyên thượng nhân cũng hai tay ôm quyền, khách khí hướng tiêu phàm thi cái lễ. Thượng nhân quá khen, không dám nhận tiêu phàm bận biểu tức hoàn lễ, tại hạ là bởi vì một tên bạn gái ngưng lại tại ma diễm thành, lúc này mới đuổi đi nơi nào. Nếu như hắc ma giáo hắc giáo chủ không chờ ngại tại hạ rời đi lời nói, tại hạ sớm đã rời đi ma diễm thành. Về sau tại ma diễm thành trợ thủ, nói đến cũng là hành động bất đắc dĩ hắc giáo chủ chết tại trong tay tại hạ, ta nếu là rời đi lời nói, ma diễm thành liền sẽ rắn mất đầu, lâm vào trong hỗn loạn hỗn nguyên thượng nhân mỉm cười nói, vô luận như thế nào, tiêu đạo hữu cử động lần này rất có hiệp liệt chi khí. Như không phải đạo hữu ma diễm thành chỉ sợ đã sớm bị ma thú công phá, muốn thu phục, lại muốn bao nhiêu phí chút sức lực. Mà lại đối trong thành đồng đạo mà nói, cũng là một trường hảo kiếp tiêu phàm khẽ không người, cảm ơn hỗn nguyên thượng nhân khích lệ. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn tiêu phàm một chút, từ tốn nói, mấy năm không gặp, tiêu đạo hữu thần niệm chi lực, tăng cường không ít, ngược lại là chuyện tốt tựa hồ đối với tiêu phàm tại thần niệm chi lực bên trên giải tiến vào có chút quan tâm. Hỗn nguyên thượng nhân nói, chính là, ta cũng có thể cảm nhận được tiêu đạo hữu thần niệm chi lực, xa tại đồng bậc tu sĩ phía trên. Nhìn tới tu luyện quả nhiên là chính tông nhất vô cực truyền thừa. Nguyệt tiên tử nhất định phải mời tiêu đạo hữu gia nhập chúng ta, quả nhiên là có đạo lý tiêu phàm không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Hợp lấy hỗn nguyên thượng nhân cũng là Âu Dương Minh Nguyệt tầm bảo đoàn một viên. Tu vi của người này tinh thâm, danh sưng nhạc Tây địa khu đại tu sĩ thứ nhất, Âu Dương Minh Nguyệt mời hắn cùng một chỗ hành động, ngược lại hợp tình hợp lý. Tiêu Phạm ôm quyền nói, hai vị đạo hiếu, tại hạ không thể ở chỗ này đợi lâu, nhất định phải nhanh chạy về ma diễm thành đi. Bây giờ ma thú thủ lĩnh đã đền tội, chính là tổ chức phản kích, triệt để đánh tan ma thú đại quân thời điểm hỗn nguyên thượng nhân cười ha ha một tiếng, vuốt dâu nói, tiêu đạo hiếu nói cực phải, tại hạ và Nguyệt tiên tử cố ý đuổi tới nhạc Tây Quốc đến, chính là vì ma thú sự tình mời tiêu đạo hữu chờ một chút, quốc gia khác đồng đạo, lập tức liền muốn đến có viện quân. Tiêu phàm hai mắt lập tức sáng lên, bất quá ngấm lại cũng người điểm bình thường, lấy hỗn nguyên thượng nhân tại nhạc tây địa khu huy vọng, hắn đều tự mình ra mặt, cho dù ai đều muốn cho hắn ba phần mặt mũi, cái này viện quân tổ chức liền tương đối dễ dàng. Quả nhiên, sau một lát, xa xa chân trời, liền lộ ra một đạo hắc tuyến. Trong chốc lát, đạo này hắc tuyến liền biến thành phô thiên cái địa tu sĩ đại quân, các loại phi hành pháp bảo đầu đuôi tương liên, lít nha lít nhít che đậy hơn phân nửa chân trời. Thô thô nhìn lại, chỉ ít cũng có mấy vạn đại quân. Mà lại mỗi một người tu sĩ trên thân lộ ra linh lực ba động đều không yếu, chỉ ít cũng tại trúc cơ kỳ trở lên, không ít hay là kim đan kỳ tu sĩ. Về phần tại phía trước nhất lĩnh đội, đều không ngoại lệ, đều đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Mấy chục ngàn tu sĩ, mặc dù tại về số lượng xa kém xa ma thú đại quân, nhưng chân thực sức chiến đấu mạnh, lại khó mà đánh giá tiêu phàm nhẹ nhàng thở phào một cái, trợ thủ ma diễm thành, nhiệm vụ này xem ra có thể viên mãn song song rồi. Tiểu thuyết đại hào môn sẽ tại quan phương WeChat trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung A, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra WeChat, điểm kích phải phía trên cộng hào tăng thêm bằng hiếu, lục soát công chúng hào Great cũng chú ý, tốc độ nắm chặt á. Ma thú đại quân đối ma diễm thành công kích, cuối cùng hơn một tháng nhiều lần rằng co, cuối cùng diễn biến thành một trường giết chóc. Cùng ngày tế lít nha lít nhít phi hành pháp bảo đuổi tới ma diễm thành trên không thời điểm, bởi vì xúc tu cửa quái bị giết chết mà triệt để chọc giận ma thú đại quân, chính toàn tuyến xuất động, tựa như phát điên hướng ma diễm thành phát động một đợt lại một đợt công kích. Vô số ma thú tại quân coi giữ dày đặc tên nỏ đã kích xuống đột tử tại chỗ, ngoại thành sớm đã thành tu la trận, ma thú thi thể ngổn ngang lộn xộn, khắp nơi đều là. Cao trung dài ma thú cũng nhao nhao xuất động, kéo chặt lấy ninh khinh ngữ cùng ra khỏi thành tác chiến mấy tên nguyên anh tu sĩ, một tầng lại một tầng bao vây quanh, nửa bước không lùi, hạ quyết tâm, không để ninh khinh ngữ bọn người lui về thành đi. Những này cao dài ma thú rất rõ ràng, mà diễm thành nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng không nhiều, đằng trước đã chạy một cái tiêu phàm, nếu như có thể đem ninh khinh ngữ diệt sát ở ngoài thành, trong thành quân coi giữ lập tức liền sẽ trở nên rắn mất đầu. Một đám khuyết thiếu chỉ huy đám ô hợp, số lượng lại nhiều, cũng hào không phải sợ huống chi so số lượng lời nói, lại có thể nào hơn được ma thú. Không bao lâu, Ninh Khinh Ngữ bọn người liền nhau nhau mang thương. Cứ như vậy đánh xuống, ra khỏi thành tác chiến mấy vị này nguyên anh tu sĩ, vô một có thể may mắn thoát khỏi. Coi như không bị ma thú giết chết, cũng sẽ tươi sống mệt chết. Nhưng trừ liều chết đến cùng, ai cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng kỳ tích sẽ phát sinh. Kỳ tích thật liền phát sinh, phích lịch một tiếng, một vòng kim sắc nắng gắt Bỗng nhiên tại Ma Diễm Thành trên không bay lên, cái này vòng nắng gắt thậm chí so trên trời hai cái mặt trời còn muốn càng thêm sáng tỏ, kim sắc lôi điện bắn ra bốn phía, chiếu sáng rạng rỡ, hào quang rực rỡ. Đột nhiên xuất hiện kỳ cảnh, làm cho đang tiến hành kịch liệt chém giết đều ngừng lại, vô số người ngửa mặt lên trời không trung nhìn lại. "Mau nhìn, quá trong dương có người, một nữ nhân, không đúng, là một vị tiên tử, có mắt sắc người, lập tức nhìn thấy nắng gắt chính giữa một tên bạch y tiên tử, tóc dài bay múa, tay áo bay tán loạn, phong hoa tuyệt đại. Uyển như người trong chốn thần tiên, ngay cả tiêu phàm đều nhìn ngốc, thực tế nghĩ không ra, một người vậy mà có thể đem pháp bảo uy năng kích phát đến trình độ như vậy. Từ nắng gắt bên trong phát ra vô tận uy áp, thậm chí ngay cả hốn nguyên thượng nhân cũng than thở có thừa, nhiều năm không gặp, nguyệt tiên tử công lực càng thêm thâm hậu. Dù coi như là ngộ linh kỳ cao nhân, vận dụng hạo dương bảo kính, uy lực cũng không gì hơn cái này a. À. Tiêu phàm rất tán thành, hắn mặc dù không có gặp qua ngộ linh kỳ cao nhân càng chưa từng lĩnh giáo qua bọn hắn thông thiên triệt địa thủ đoạn nhưng nghĩ tới ra tay một kích uy năng cũng chỉ là như vậy đây mới là danh chấn nam châu đại lục cường đại nhất tu sĩ thực lực chân chính cấp bậc hơi thấp ma thú tại cái này kinh khủng uy áp phía dưới không khỏi gân xốp giòn xương mềm nhao nhao nằm sấp dưới đất phát ra ô ô tiếng ai minh động cũng không dám động một trận trầm muộn lôi tiếng vang lên tựa hồ từ phía chân trời xa xôi chuyển tới một chút xíu tăng cường càng ngày càng vang rất nhanh liền hội tụ thành một mảnh đầy trời kinh lôi cuồn cuộn vô số kim sắc lôi điện từ nắng gắt bên trong phun ra như là ngàn vạn đạo kim sắc mũi tên hướng đầy đất ma thú oanh kích mà hạ đi mau ninh khinh ngữ bọn người gặp một lần cái này tư thế từng cái sắc mặt đại biến riêng phần mình lái độn quang hướng nơi xa cấp tốc phi độn mà đi cùng bọn hắn giao thủ cao giai ma thú giờ phút này cũng không lo được cuốn lấy bọn hắn, ngược lại cùng ninh khinh ngữ bọn người đồng dạng, cùng thi triển thần thông, phi tốc đào mệnh. Lấy bọn hắn cấp bậc, bị cái này kim sắc phích lịch đánh chúng, có lẽ không đến chí mạng, lại cũng sẽ không quá dễ dàng. Thoáng qua ở giữa, đại địa liền bị kim sắc phích lịch hoàn toàn bao phủ. Một kích chịu uy, quả là tại tư, tiêu phàm âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, chọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, kim sắc phích lịch mới dần dần tiêu tán, chỉ thấy ma diễm thành bên ngoài, vô số ma thú ngược lại nằm trên mặt đất, toàn thân cháy đen, đã sớm bị lôi điện đánh cho khí thức hoàn toàn không có. Mấy chục ngàn tu sĩ đại quân theo sát phía sau, che đậy giết tới. Dẫn đầu đều đều là Nguyên Anh kỳ cùng Kim Đan hậu kỳ tu sĩ cấp cao, chen chúc mà tới, riêng phần mình thi triển thần thông. Đông đảo ma thú chưa từ kim sắc lôi điện oanh kích dưới lấy lại tinh thần, dọa đến sợ đến vỡ mật, xương mềm gân mệt, nơi nào có cái gì kháng cự chi lực. Chiến cuộc trong khoảnh khắc biến thành nghiêng về một bên đổ sát cao dài ma thú mắt gặp tình hình không đúng, lập tức điều khiển độn quang, hướng đông bên cạnh bay vụt mà đi, lúc này, lại là ai cũng không lo được, nhà mình đào mệnh quan trọng. Về phần tam thủ ma lang vì sao không thấy bóng dáng, ai còn sẽ đi chú ý. Mặc dù như thế, ma thú số lượng thực tế quá nhiều, trận này nghiêng về một bên đại chiến, cũng vẫn là tiếp tục tốt mấy canh giờ, mới rốt cục tạm thời có một kết thúc, ma diễm thành bên ngoài tiếng hò giết, dần dần chìm xuống. Rõi mắt chỗ đến, chỉ thấy minh mông vô bờ ma thú thi hài cũng có không ít nhân loại tu sĩ thi thể xen lẫn trong đó mọi người đừng sợ vất vả tiếp tục đuổi giết không muốn cho ma thú có cơ hội thở dốc hỗn nguyên thượng nhân thay đổi ôn tồn lễ độ thần thái trên mặt hiện lên một vòng nồng đậm sát cơ cao giọng nói ơi tu sĩ đại quân ẩm vang trả lời một chút nguyên anh tu sĩ liền xuất lĩnh lấy đệ tử bản môn điều khiển lấy cỡ lớn phi hành pháp bảo trực tiếp hướng ma thú đảo tẩu phương hướng truy sát mà đi bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ, vô luận tại phàm tục thế giới hay là tại tu chân giới, truy kích đều là tính giá so cao nhất. Địch nhân đã sợ vỡ mật, không còn có mảy may đấu trí, mà lại xây dựng chế độ hỗn loạn, chỉ huy hoàn toàn không có, chỉ lo đào mệnh, truy sát địch nhân như vậy, chính là nhất hài lòng thời điểm. Huống hồ ma thú mặc dù không giống yêu thú vật liệu như thế đáng tiền, nhưng nội đan nhưng cũng là đồ tốt, không ít tu luyện ma công tu sĩ đều sẽ cao dai thu mua. Một đường này truy sát tới, chính là đếm không hết linh thạch a. Ai đều sẽ không bỏ rơi dạng này phát tài cơ hội tốt. Mắt thấy tu sĩ đại quân anh dũng hướng về phía trước truy sát, Hỗn Nguyên thượng nhân lúc này mới mỉm cười gật đầu, hướng cách đó không xa Âu Dương Minh Nguyệt nói, "Nguyệt tiên tử, chúng ta một đạo, đi phía trước nhìn thấy thế nào." Những ma thú này đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện, tổng cũng phải có cha cái cha ra manh mối mới tốt." Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. "Tiêu đạo hiếu, nhưng nguyện cùng tại hạ đồng hành." Đạt được Âu Dương Minh Nguyệt cho phép, Hỗn Nguyên thượng nhân lại chuyển hướng Tiêu Phàm, mỉm cười mời. Tiêu Phàm đáp, tại hạ cũng đang có ý này, những ma thú này bỗng nhiên xuất hiện, ta lo lắng, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu ồ. Tiêu đạo hữu lời ấy, tựa hồ có ý riêng a. À? Hỗn Nguyên thượng nhân gì cùng dạng người, tự nhiên lập tức liền nghe ra Tiêu Phàm ý ở ngoài lời. Tiêu Phàm nhẹ nói, tại hạ hơn 10 năm trước đã từng cùng những ma thú này đã từng quen biết, khi đó bọn chúng cũng còn ẩn thân lệ thú sơn mạch chỗ sâu thế giới ngầm, chưa từng tại ngoại giới lộ diệt. Có loại sự tình này, tiêu đạo hữu có thể nói kỹ càng một chút, hỗn nguyên thượng nhân sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, trầm giọng nói. Âu Dương Minh Nguyệt thần thái lạnh nhạt, bất quá nhìn ra được, nàng đối với chuyện này cũng cảm thấy có chút hứng thú. Nàng lại không lý tục vụ, dù sao cũng là hạo thiên tông đại trưởng lão, mà hạo thiên tông lại là công nhận Nam Châu đại lục 10 đại tông môn một trong, đối mặt chuyện như vậy, Hảo Thiên Tông không có khả năng không đếm xỉa đến. Tiêu Phàm liền đơn giản đem năm đó thế giới ngầm kinh lịch tự nói một lần. Với hắn mà nói, việc này cũng không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không có quá nhiều kiêng kỵ. Một chút dính đến tự ẩn sự tình, tự nhiên là lướt qua không đề cập tới. Vô luận Âu Dương Minh Nguyệt hay là Hỗn Nguyên thượng nhân, cũng cũng sẽ không có hứng thú điều tra hắn tự ẩn. Như thế nói đến, chẳng lẽ năm đó sụp đổ thông đạo, vậy mà lại thật lần nữa liên thông rồi. Nghe xong Tiêu Phàm tự thuật, Hỗn Nguyên thượng nhân không chịu được cùng Âu Dương Minh Nguyệt liếc nhau một cái, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói: "Tiêu Phàm thờ ơ lạnh nhạt, lại luôn cảm thấy hai người đối mặt cái nhìn này thâm ý sâu sắc, tựa hồ bọn hắn cũng sớm đã đang hoài nghi loại tình hình này." Hỗn Nguyên thượng nhân nhìn Tiêu Phàm một chút, chậm rãi nói: "Tiêu đạo hữu không cần nghi hoặc, ta cùng Nguyệt tiên tử đã từng như vậy sự tình lên qua một quẻ, quẻ tượng biểu hiện, cùng Tiêu đạo hữu giờ phút này lời nói, vừa vặn có thể ấn chứng với nhau, một trận đại kiếp nạn." tức sắp sáng lâm chúng ta toa ma giới. Tiêu phàm lập tức giật mình, nguyên lai hỗn nguyên thượng nhân cũng tinh thông thuật bói toán. Khó trách Âu Dương Minh Nguyệt nhìn dặm xa xôi chạy đến nơi đây đến mời hắn nhập bọn, quả nhiên cũng là bởi vì người này tinh thông xem bói. Bằng không mà nói, thần thông quảng đại, thủ đoạn kinh người hậu kỳ đại tu sĩ, Nam Châu đại lục cũng không ít, vẻn vẹn hạo thiên tông liền có mấy vị. Âu Dương Minh Nguyệt không có tất bỏ gần cầu xa xa, đuổi tới nhạc Tây địa khu đến tìm hỗn nguyên thượng nhân nghĩ đến ngày đó hương ngọc lộ đối với hỗn nguyên thượng nhân lực hấp dẫn cũng là không thể nghi ngờ hỗn nguyên thượng nhân thành danh cực sớm bây giờ coi như còn không có một nghìn tuổi cũng tranh lệch không xa hiển nhiên thọ nguyên sắp hết có thể không nhìn bình cảnh thiên hương ngọc lộ chính là bọn hắn duy nhất trông cậy vào dù chỉ là một vọng rơm, cũng sẽ tóm chặt lấy cũng không buông tay chỉ bất quá tiêu phàm trong lòng cũng hơi kinh ngạc liền xem như muốn đi tìm thiên hương ngọc lộ tựa hồ cũng không cần thiết nhiều như vậy chiêm bạc sư a tầm bảo trọng yếu nhất, chẳng lẽ không phải là tìm tới chính xác địa đồ sao? Lại hoặc là, Âu Dương Minh Nguyệt có khác hắn đồ. Đủ loại này nghi hoặc, tự nhiên chỉ ở tiêu phàm trong lòng, tuyệt sẽ không lộ ra nửa phân tới. Vô luận Âu Dương Minh Nguyệt hay là hốn nguyên thượng nhân, nhưng đều không phải đèn đã cạn dầu. Chốc lát, tiêu phàm có chút không hiểu hỏi, thượng nhân, tại hạ làm sao nghe nói, năm đó đại kiếp nạn, là bởi vì mấy cái giao diện gặp nhau mà tạo thành cũng không phải là bởi vì không gian thông đạo kết nối hỗn nguyên thượng nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, căn cứ cổ tịch ghi chép, cái gọi là giao diện gặp nhau, kỳ thật chính là không gian thông đạo kết nối. Những này giao diện ở giữa, vốn là có các loại không gian thông đạo tương liên, bất quá kia là rất sớm rất sớm chuyện lúc trước, chỉ ít là thái cổ thời điểm. Về sau không biết nguyên nhân gì, đại bộ phận phân không gian thông đạo lần lượt sụp đổ, các giới mặt ở giữa liền không có liên hệ. Thẳng đến mấy vạn năm trước, không gian thông đạo bỗng nhiên lại tự hành mở ra, Thất Dạ giới, Huyền Ta giới, Cao cổ giới cùng giới diện khác tu sĩ, chen chúc mà vào, muốn cướp đoạt chúng ta Toa Ma giới các loại tài nguyên, lúc này mới bộc phát giao diện đại chiến. Chỉ là không nghĩ tới, năm đó Thất Dạ giới dư nghiệt, còn lưu tại chúng ta Toa Ma giới việc này bất luận thật giả, chúng ta đều phải đi thương khung núi nhìn xem, bằng không mà nói, tóm lại sẽ không an tâm Hỗn Nguyên thượng nhân lập tức nói, ngữ khí kiên định. Tiêu Phàm khẽ vuốt cầm, không có phản đối lệ thú sơn mạch cùng thế giới ngầm cố nhiên hung hiểm, nhưng ba người bọn họ đồng hành lời nói, nhưng cũng không có gì đáng lo lắng. Mà huống hồ, cũng không nhất định liền muốn lần nữa tiến vào nhập thế giới ngầm. Audio điện tử võ tấn bền Cảnh hoang tàn khắp nơi, đây là tiêu phàm lần nữa nhìn thấy lệ thú hoang nguyên về sau cảm giác đầu tiên. Mặc dù hắn từng tại lệ thú hoang nguyên bên trong liều ba tháng mệnh, nhưng vẫn là lần đầu đứng tại cực cao trên trời cao quan sát toàn bộ lệ thú hoang nguyên toàn cảnh. Năm đó tòa kia phong ấn đại trận đã sớm bị ma thú đại quân tách ra, thành vì xem qua Vân Yên. Dưới mắt lệ thú hoang nguyên, sớm đã không còn năm đó náo nhiệt, mà là hoàn toàn tĩnh mịch. Đừng bảo là không gặp được thành quần kết đội yêu thú, liền ngay cả bình thường nhất thú loại cũng không nhìn thấy một con. Không có sống, cũng nhìn không thấy chết, toàn bộ lệ thú hoang nguyên đều bị càn quét không còn trừ thỉnh thoảng từ trong núi trong rừng rậm phiêu đãng mà lên từng sợi hắc vụ, cũng không còn thấy một con vật sống. Chẳng những lệ thú hoang nguyên như thế, từ ma diễm thành hướng đông, một đường đi tới, đều đều như thế. Tất cả thành trì hương chấn, thậm chí sơn lâm đầm lầy, đều hoàn toàn tĩnh mịch, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Ma thú những nơi đi qua, tất cả nhân loại cùng yêu thú, nếu như không có chạy trốn lời nói, cũng chỉ có hai kết quả hoặc là bị đồng hóa, trở thành ma thú một viên, hoặc là bị ăn sạch, trở thành ma thú đồ ăn. Cái này cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, ma thú vốn chính là như vậy đặc tính. Chân chính làm người ta giật mình chính là ma thú đồng hóa năng lực, sao sinh như thế cường hãn. Âu Dương Minh Nguyệt, Hỗn Nguyên Thượng Nhân, Tiêu Phàm ba người song song đứng tại Lệ Thú Hoang Nguyên trên không, Lặng lặng nhìn chăm chú lên phía dưới tĩnh mịch một mảnh dãy núi rừng rậm, trên mặt đều lộ ra vẻ sầu lo, Tiêu Phàm nhịn không được hỏi, "Thượng Nhân, cổ tịch bên trên ghi chép, thất dạ giới ma tu" có dạng này đồng hóa năng lực sao? Hỗn nguyên thượng nhân lắc đầu, nhíu mày nói, cổ tịch bên trên ghi chép liên quan kỳ thật rất ít, dù sao phát sinh ở mấy vạn năm trước, tuyệt đại đa số cổ tịch đều chôn vùi. Có quan thất đêm giới ma tu, tựa hồ là có đồng hóa năng lực, xuyên thấu qua ma khí đem nhân loại tu sĩ cùng yêu thú thể chất tiến hành cải biến. Biến thành ma tu một viên, nhưng như thường lệ lý đến nói, đây cũng là một cái dài quá trình, tuyệt khó một lần là xong. Bằng không mà nói, Năm đó liền nên là bọn hắn Quân Lâm Thiên Hạ, giới diện khác nơi nào còn có cơ hội sinh tồn, sớm đã bị bọn hắn đều đồng hóa mất tiêu phàm khẽ vuốt cầm. Đối Hỗn Nguyên thượng nhân thuyết pháp này có chút tán đồng. Nhạc Tây quốc ma thú đại quân lần này sở dĩ có thể náo ra gây động tĩnh lớn, chủ yếu vẫn là bởi vì đánh cái suất kỳ bất ý, Thiên Thai thành tại hoàn toàn không có phòng bị tình huống dưới, bị đánh cho trở tay không kịp. Còn sót lại ma thú dư nghiệt không có tại lệ thú hoang nguyên dừng lại, mà là như ong vỡ tổ hướng lệ thú sơn mạch chỗ sâu rút lui. Tại mấy vạn nhân loại bên trong tu sĩ cấp cao toàn lực truy sát phía dưới, lệ thú hoang nguyên căn bản cũng không khả năng hình thành hữu hiệu bình chướng. Đối nhiều như vậy tu sĩ cấp cao mà nói, lệ thú hoang nguyên thực tế quá tiểu. Mọi người tứ phía vây kín, không bao lâu liền có thể đem toàn bộ hoang nguyên đều thảm thức lục soát một lần. Trốn ở lệ thú hoang nguyên bên trong, thuần túy liền là muốn chết. Tại mọi nhân loại tu sĩ bao vây tiêu diệt phía dưới, dù coi như là hóa hình kỳ trở lên ma thú, cũng không có bất kỳ cái gì sinh lộ thậm chí ngay cả lệ thú sơn mạch đều không an toàn lệ thú sơn mạch trước kia sở dĩ trở thành cấm địa là bởi vì sơn mạch chỗ sâu có rất nhiều yêu thú cường đại mà nhạc tây địa khu người thu chân lại tương đối yếu kém cho nên mới không có người xâm nhập lệ thú sơn mạch bây giờ lập tức hiện ra mấy vạn nhân loại bên trong tu sĩ cấp cao liền xem như đối với trước kia lệ thú sơn mạch cũng đã hình thành ưu thế áp đảo lại càng không cần phải nói đối mặt chỉ là một chút đã sợ vỡ mật ma thú dư nghiệt mới có lẽ đã không có chút nào sức chiến đấu có thể nói. Lúc này không thừa cơ đồ cướp một phen, chờ đến khi nào. Nhân loại từ trước có từ chúng tâm lý, mắt thấy phe mình người đông thế mạnh, đối phương lại binh bại như núi đổ, tự nhiên không hề cố kỵ liền như ong vỡ tổ hướng tiến vào lệ thú sơn mạch, không có chút nào do dự. Âu Dương Minh Nguyệt hỗn nguyên thượng nhân cùng tiêu phàm, tự nhiên không thể là vì thu hoạch ma thú nội đan mà khắp núi truy sát ma thú, mà là thẳng đến thương khung núi mà đi. Tiêu Phàm từng tại thương khung núi một bên ở lại 30 năm, đối vùng này địa hình cùng đường đi đều rất quen thuộc, đi đầu dẫn đường. Bất quá trùng hợp chính là, bọn hắn chỗ đi con đường tắt này, lại chính là ma thú chủ yếu rút lui phương hướng. Trên đường đi, ba người đem những cái kia cấp 9 trở xuống ma thú, xa xa vung tại phía sau, nửa phân đều không thèm để ý. Những này đê dai ma thú, đều lưu cho phía sau những người đuổi giết kia là được, ba người sẽ không vì này lãng phí một chút thời gian, dù coi như là cấp 10 trở lên hóa hình ma thú, chỉ cần xem thời cơ phải nhanh, sớm cải biến chạy chối chết phương hướng, ba người cũng sẽ không đi đuổi theo. Chỉ có hai ba đầu hóa hình ma thú, cũng không biết là ra tại nguyên nhân gì, có thể là đầu tương đối đần, vậy mà không biết sửa đổi phương hướng, chỉ là cắm đầu hướng thương khung bên kia núi phi nước đại, tự nhiên là bị ba người tùy tiện đuổi kịp, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền diệt sát đi. Lại hướng phía trước, liền không gặp được ma thú, phổ thông hóa hình ma thú tốc độ bay, nơi nào có thể so ra mà vượt ba người bọn họ. Dù coi như là trong ba người tốc độ bay chậm nhất tiêu phàm, cũng không đang tìm thường hậu kỳ đại tu sĩ tốc độ bay phía dưới. Đi hướng thương khung núi trên đường, tiêu phàm tại lâm lang sơn thoáng dừng lại một lát. Nơi này, đã từng là hắn cùng hoàng đường sinh hoạt địa phương, hiện tại, hoàng đường năm đó động phủ sớm đã hoang vu, kết đầy mạng nhiệt. To lớn lâm lang sơn, không nhìn thấy một đầu phi cầm tẩu thú, chỉ thỉnh thoảng nghe đến côn trùng khẽ kêu thanh âm, tiêu phàm ánh mắt lóe lên một vòng vẻ ảm đạm, theo sau tiếp tục đi đường. Xa xa, cao vút trong mây thương khung núi thấy ở xa xa. Ngày xưa bị băng tuyết bao trùm thương khung núi, giờ phút này lại là hắc vụ quấn, đã sớm bị ma hóa. Ba người chậm rãi đáp xuống chấn nhạc thần điện trước mặt trên quảng trường. Rộng lớn quảng trường vẫn như cũ chỉnh tề, bạch ngọc tảng đá trải phải chỉnh chỉnh tề tề. Đông dạng, cũng lãnh lãnh thanh thanh, nhìn không đến bất luận cái gì vật sống, ngay cả quỷ vật cũng không thấy một cái từ ma diễm thành một đường đi tới mấy trăm ngàn bên trong sơn hà đều đều biến thành đất chết tiêu đạo hiếu nơi này chính là trấn nhạc thần điện hỗn nguyên thượng nhân nhìn qua quảng trường đối diện cao lớn nguy nga cung điện nhẹ giọng hỏi đúng vậy thượng nhân trước kia không từng tới nơi này a à? hỗn nguyên thượng nhân lắc đầu nói đã năm đó tiền bối cùng lệ thú sơn mạch thú tộc đại năng giả từng có hiệp nghị ta tự nhiên cũng muốn tuân theo tránh khỏi gây nên hiểu lầm gì đó ngược lại không hay nhìn qua vị này hỗn nguyên thượng nhân ngược lại là vị quân tử khiêm tốn. Bất quá, tu vi đến hắn loại cảnh giới này người, hỉ nộ không lộ, là tốt là xấu, lại há có thể đơn thuần bằng biểu tượng để phán đoán. Thậm chí từ hỗn nguyên thượng nhân tướng mạo bên trên, cũng nhìn không thấy manh mối gì, dù coi như tiêu phàm đã đem thiên nhân tướng tu luyện tới đệ ngũ trọng. Hỗn nguyên thượng nhân tướng mạo, bị một cỗ thần kỳ lực lượng che đậy phải cực kỳ chặt chẽ. Không thể nghi ngờ, hỗn nguyên thượng nhân cũng là một vị tinh thông tướng thuật mệnh lý đại tông sư, mà lại không thích lắm bị người nhìn trộm, liền đem gương mặt chính mình một mực che đậy. Hiện tại xem ra, cái này chấn nhạc thần điện đã không có một ai, chấn nhạc thần quân cũng chẳng biết đi đâu. Lại không biết vị này thương khung núi chi chủ là chọn đất khác cư, còn là năm đó ép căn bản không hề về tới nơi này. Hỗn nguyên thượng nhân vuốt vuốt ba tròm dâu dài, tự lẩm bẩm như có điều suy nghĩ. Dựa theo tiêu phàm miêu tả đến xem, hắn cùng hoàng đường, thương kỳ tại cái kia phong ấn trên bậc thang diệt sát thiên sơn quân về sau, lại thêm thương kỳ tỉnh táo lại, phản kháng chấn nhạc thần quân, yêu thú lực lượng đã lọt vào nghiêm trọng suy yếu, có hay không còn có thể toại nguyện từ thiên minh tử cùng quỷ tu cùng tam thủ ma lang chỉ huy ma thú thủ hạ thuận lợi rời khỏi, thật đúng là khó mà nói. Bất quá chấn nhạc thần quân cũng không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật, có can đảm tiến vào nhập thế giới ngầm, liền nhất định lưu lại cho mình đáng tin chuẩn bị ở sau, tuyệt sẽ không tỉnh tỉnh mê mê liền hướng trước sông loạn. Chúng ta đi truyền tống trận bên kia nhìn xem tiêu phàm lập tức nói lập tức ba người xuyên qua không có một ai chấn nhạc thần điện, đi tới năm đó ẩn giấu đi truyền tống trận thiền điện. Truyền tống trận vẫn còn, cũng đã lọt vào phá hư. Cái này là vừa vặn phá hư Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói. Từ dấu vết hư hại bên trên, hoàn toàn nhìn ra được, đồng thời phá hư phải 10 điểm vội vàng. Nhìn chỗ này đúng là ma thú ra vào thế giới ngầm thông đạo, phía trước đánh thua trận tin tức, sớm chuyển về hỗn nguyên thượng nhân cũng không để ý, vuốt dâu nói mắt thấy phía trước thất bại thảm hại, lập tức liền phá hư truyền tống trận, phá hỏng tiến về thế giới ngầm thông đạo, tránh khỏi bị người lập tức giết tiến vào hang ổ. Không đúng, Âu Dương Minh Nguyệt Đại mi cao lại, nói, hỗn nguyên thượng nhân cùng tiêu phàm gì cùng cơ trí, liếc nhau, lập tức liền minh bạch Âu Dương Minh Nguyệt ý tứ. Xác thực không đúng, đây chỉ là cái cỡ nhỏ truyền tống trận, một lần truyền tống nhân số tuyệt sẽ không quá nhiều, năm đó tiêu phàm bọn hắn tiến vào nhập thế giới ngầm, hơn một ngàn ma thú, truyền tống thật nhiều lần, tốn hao rơi đại lượng linh thạch. Vây công ma diễm thành ma thú, đếm bằng ước phản kế, nếu như đều trải qua cái này nho nhỏ truyền tống trận đến truyền tống, kia hoàn toàn không có khả năng. Coi như cái này truyền tống trận ngày đêm không ngừng mở ra truyền tống, cũng không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể truyền tống xong nhiều như vậy ma thú. Cho nên, ma thú đại quân ra vào thế giới ngầm, nhất định còn có lối đi khác. Đúng lúc này, một trận ầm ầm trầm đục truyền đến, Toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Âu Dương Minh Nguyệt trong mắt tàn khốc lóe lên, thân thể lăng không bay lên, tại không trung vạch một đạo duyên dáng đường vòng cung, trực tiếp hướng Thương Khung Sơn Đông bên cạnh bay đi. Hỗn Nguyên thượng nhân cùng Tiêu Phàm phản ứng cũng không chậm chút nào, lập tức đi sát đằng sau phía sau. Ba người tốc độ bay cực nhanh, nháy mắt liền tới Thương Khung Sơn Đông bên cạnh một cái thật sâu trên sơn cốc không, chỉ thấy hắc phủ quấn sâu trong thung lũng, sấm rền cũng như rung động ầm ầm nồng đậm hắc vụ từng đợt bốc lên không thôi, như là đốt lăn nước sôi. Âu Dương Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tiêm tiêm tố thủ vừa nhấc, một nói kim sắc kiểm điện mãnh bổ xuống, ở nửa đường bên trên liền đã thô hơn cánh tay. Đây chính là Âu Dương Minh Nguyệt nhất quán xuất thủ quen thuộc, ngay từ đầu nhìn qua 10 điểm nhu hòa, không mang mảy may ngang ngược chi khí, làm cho lòng người bên trong khinh thị, hào không đề phòng, trong nháy mắt, liền trở nên kinh thiên động địa, cùng đối thủ lấy lại tinh thần, sớm đã tại nàng kinh lực bao phủ phía dưới, tràn trề không thể cùng kháng. Kim sắc lôi điện những nơi đi qua, hắc vụ sóng mở dâng lên, nhao nhao hướng hai bên xoay chuyển mà đi, đáy cốc tình hình rõ ràng vô cùng hiện ra. Lại là sâu không thấy đáy, ầm ầm tiếng vang bên trong, hai bên sơn phong không ngừng rung động, vô số núi đá cây cối cuồn cuộn mà xuống, hướng sâu không thấy đáy trong sơn cốc chút xuống. Không cần một lát, hai cái ngọn núi cao vút đều băng lún xuống dưới, triệt để đem sơn cốc lấp đầy. Không hề nghi ngờ, nơi này mới là đại đội ma thú ra vào thế giới ngầm chân chính thông đạo bây giờ thế giới ngầm đám ma vật quyết định thật nhanh đem nơi này triệt để nổ sập ma diễm thành tiệc ăn mừng một mực tại tiến hành trong thành cuồng hoan đã tiếp tục ba ngày ba đêm đương nhiên cuồng hoan trong đám người cũng không bao gồm hỗn nguyên thượng nhân tiêu phàm ninh khinh ngữ triệu thiên khuê những này tu sĩ cấp cao ma thú đại quân mặc dù bị đánh tan nhưng bọn hắn lại cũng không có thể như vậy yên tĩnh bởi vì là chân chính nguy cấp vẫn chưa giải trừ lần này thắng lợi bất quá là giai đoạn tính cùng thế giới ngầm quỷ vật cùng các ma thú chậm tới về sau khẳng định sẽ phát động điên cuồng hơn công kích theo âu dương minh nguyệt nói từ nam châu đại lục man hoang thế giới bên kia truyền đến tin tức mới nhất man hoang thế giới quỷ vật ngay tại hướng thành trì chung quanh quy mô xâm chiếm trước kia nổi danh nhất vài tòa thợ săn thành thị tỷ như cửu hoa thành loại hình đã lần lượt luân hãm toàn bộ man hoang thế giới đã biến thành quỷ vật thiên hạ Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền ngôn, man hoang thế giới thực tế quá lớn, cao dài yêu thú nhiều vô số kể, quỷ vật coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn chiếm cứ man hoang thế giới, đem tất cả yêu thú triệt để tiêu diệt hoặc là đồng hóa. Đoán chừng quỷ vật sách lược là trước chặt đứt man hoang thế giới cùng ngoại giới liên hệ, lại dùng hết toàn lực đến cùng yêu thú tranh đoạt man hoang thế giới quyền khống chế. Nếu tiêu phàm suy đoán của bọn họ không sai, thế giới ngầm cùng thất giả giới ở giữa không gian thông đạo đã một lần nữa liên thông, như vậy quỷ vật cùng ma thú liền có thể đạt được liên tục không ngừng bổ sung, chỉ cần man hoang thế giới yêu thú không chiếm được ngoại giới viện trợ, cuối cùng bị quỷ vật cùng ma thú triệt để đánh tan, chỉ là cái vấn đề thời gian. Đến lúc đó, man hoang thế giới liền sẽ trở thành thất giả giới tiến quân toa ma giới vững chắc cứ điểm. Đại quân tác chiến, vững chắc cứ điểm tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Vì thế, hỗn nguyên thượng nhân tự thân xuất mã, Triệu tập nhạc tây địa khu tu sĩ cấp cao nhóm liên tục mở sẽ thương nghị. Tiêu Phàm cũng được mời tham gia, cho tới bây giờ, hắn như trước vẫn là nhạc tây quốc tu chân giới mọi người công nhận đại minh chủ. Nếu như không phải hắn khoác ra trận, chỉ huy đại quân tác chiến, Ma Diễm Thành chỉ sợ sớm đã đã luân hãm, nơi nào còn chờ được tới Hỗn Nguyên thượng nhân viện quân. Trong hội nghị, Tiêu Phàm hướng mọi người tự thuật thế giới ngầm tình hình, nghe nói thế giới ngầm có khả năng kết nối thất dạ giới tham dự hội nghị tu sĩ cấp cao nhóm từng cái trợn mắt hốc mồm, không dám tin. Đối với mọi người đến nói, mấy vạn năm trước phát sinh lần kia giao diện đại chiến, thực tế quá xa xôi, xa xôi đến để người cơ hồ không có ký ức. Nhưng bây giờ, tiêu phàm lại nói cho bọn hắn, lại một lần giao diện đại chiến, gần ngay trước mắt. Hội nghị cuối cùng nghị định, nâng nhạc tây địa khu chi lực. Tại thương khung núi xây một cái siêu cấp phong ấn đại trận, đem ma thú cùng quỷ vật tiến vào nhạc tây địa khu chủ yếu thông đạo triệt để phá hỏng. Nhạc Tây Quốc Chín Đại Ma Tông cùng Quý Minh Quốc Chính Đạo Tông môn cùng một chỗ, phụ trách thủ hộ cái này phong ấn đại trận. Âu Dương Minh Nguyệt cũng hứa hẹn, sẽ từ Nam Châu Đại Lục phái ra trận Pháp Đại Sư chạy tới nơi này đến hiệp trợ hoàn thành phong ấn đại trận. Dù sao nhạc Tây địa khu quá mức vắng vẻ, tu chân giới lực lượng không đủ. Nếu thật là nhạc Tây địa khu triệt để luân hãm, chiến hỏa rất nhanh liền sẽ lan tràn đến Nam Châu Đại Lục, đến lúc đó, ai đều không thể không đếm xỉa đến. Bởi vì Hỗn Nguyên thượng nhân tại nhạc Tây tu chân giới to lớn danh vọng, đối này tất cả mọi người chưa từng đưa ra dị nghị. Bất quá Hỗn Nguyên thượng nhân cũng rất rõ ràng nói cho mọi người, mình muốn bế quan, không thể tự mình chủ trì phong ấn đại trận kiến tạo. Đến lúc đó sẽ mời một vị khác thanh danh hiển hách hậu kỳ đại tu sĩ xuất mã đến chủ trì việc này. Điểm này, mọi người ngược lại là đều có thể hiểu được. Hỗn Nguyên thượng nhân tuổi tác đã cao, Thảo Nguyên gần như sắp muốn tiếp cận Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ hạn mức cao nhất, mỗi một lần bế quan, cũng có thể là sinh tử quan, thương nghị đã định, mọi người liền là chia ra làm việc. Ma Diễm thành đông bộ, một chỗ linh khí mở mịt trong trang viên, trong mật thất nguyệt quang thạch lóng lánh ánh sáng dịu dịu, Hỗn Nguyên thượng nhân cùng Tiêu Phàm liền nhau mà ngồi, Âu Dương Minh Nguyệt không có ngồi xuống, nhưng người mà đứng, tựa hồ đang thưởng thức trên vách tường một bức họa, Từ Tốn nói, xem ra, kế hoạch của chúng ta muốn sớm tiêu phàm xong mi nhẹ nhàng một dương. Âu Dương Minh Nguyệt xoay người lại, nhìn hắn một cái, nói, giao diện đại chiến nếu như khởi động lại, khắp nơi khói lửa, đến lúc đó toàn bộ toa ma giới đều sẽ loạn cả một đoàn, sẽ cho hành động của chúng ta mang đến rất nhiều không tiện. Nhất định phải đuổi tại đại chiến trước khi bắt đầu, tìm tới thiên hương ngọc lộ hỗn nguyên thượng nhân khẽ vuốt cằm, rất tán thành. Lấy hắn cùng Âu Dương Minh Nguyệt tình hình, pháp lực đầy đủ thâm hậu, đã không biết tại hậu kỳ đại tu sĩ trạng thái đỉnh phong bồi hồi bao nhiêu năm, tranh lệch, vẻn vẹn chỉ là trong cõi u minh một tia cơ duyên. Thiên hương ngọc lộ là bọn hắn đặt chân ngộ linh kỳ hy vọng cuối cùng. Chỉ cần có thiên hương ngọc lộ, đem bình cảnh tiêu trừ, bọn hắn cơ hồ lập tức liền có thể tiến dai. Chỉ cần bước vào ngộ linh kỳ cảnh giới, coi như giao diện đại chiến khởi động lại, cũng có đầy đủ năng lực tự vệ. Mặc kệ ở đâu một giới, ngộ linh kỳ lão tổ đều là trí cao vô thượng đại năng giả, tại dạng này thấp cùng giao diện, mấy hồ đã không có gì có thể uy hiếp được bọn hắn. Trừ cùng giai đại năng, tiêu phàm cũng không có phản đối. Đại sự như vậy cấp trên, hắn hiện tại cây vốn liền không hề nói gì quyền, chỉ có thể kèm ở ký đuôi, duy âu dương minh nguyệt như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiêu phàm, có quan hệ thiên hương ngọc lộ tấm bản đồ kia, thiên diệu cho ngươi xem qua không có. Âu dương minh nguyệt hỏi, ngữ khí 10 điểm tùy ý, như có lẽ đã đem tiêu phàm coi như cùng một cái trong chiến hào chiến hữu. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, kỳ thật tấm bản đồ kia hắn là nhìn qua, nhưng dưới mắt tạm thời không rõ âu dương minh nguyệt là dụng ý gì chỉ có thể trước lắc đầu lại nói tốt vậy chúng ta ngày mai liền lên đường đi kim châu thành âu dương minh nguyệt cũng không có hỏi nhiều lập tức làm quyết định ngày mai tiêu phàm sau nghi có chút nhào lên tựa hồ cảm thấy có chút vội vàng âu dương minh nguyệt lạnh nhạt nói thế nào người còn không nỡ kia họ trần tiểu cô nương đã không nỡ vậy liền mang nàng về kim châu là xong nghĩ đến thiên diệu cũng có thể cho phép dưới nàng tiêu phàm lập tức tốt không xấu hổ không thể nghi ngờ, Âu Dương Minh Nguyệt đã đem thiên diệu tiên tử nhận định là hắn nguyên phối chính thất. Coi như thiên diệu tiên tử không phải hắn một nữ nhân đầu tiên, nhưng tu chân giới là cường giả vi tôn, lấy thiên diệu tiên tử hậu kỳ đại tu sĩ thân phận, chẳng lẽ còn có thể quản tiêu phàm những nữ nhân khác gọi tỷ tỷ không thành. Bên người có một vị hậu kỳ đại tu sĩ làm song tu bạn lữ, thế mà còn có nó thê thiếp của hắn, tình hình như vậy, thật đúng là hiếm thấy cực kỳ. Nhất là tiêu phàm bản thân tu vi, còn chỉ là khu khu nguyên anh trung kỳ cảnh giới tiêu chân nhân coi là thật nghiêu xoa, đối tiêu phàm xấu hổ, Âu Dương Minh Nguyệt tựa hồ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, từ tốn nói, loại sự tình này, không cần thiết coi quá nặng, chỉ cần ngươi những nữ nhân kia không ăn dấm cũng không có cái gì tiêu phàm không khỏi cười khổ một tiếng, nói, đại trưởng lão nói đúng. Xem ra mỗi người đối đãi loại sự tình này quan điểm, đều khác nhau rất lớn. Tại Âu Dương Minh Nguyệt trong lòng, những này chỉ bất quá chuyện tầm thường mà thôi. Hỗn nguyên thượng nhân chỉ là vuốt sâu mỉm cười, cũng không chen vào nói hắn là khổ tu chi sĩ đối với mấy cái này nam nữ hoàn ái sự tình không quá để ý huống chi dưới mắt hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là chứng nói trường sinh bất quá đã người muốn đi xa nàng liền hay là tạm thời lưu tại cái này tốt kim thuộc tính thuần linh thể rất hiếm thấy ta nhìn cái này thiên thai tông duệ kim quyết rất thích hợp với nàng tu luyện Chỉ ít tại nàng ngưng kết nguyên anh trước đó không cần thiết đổi lại chủ tu công pháp ninh khinh nữ tựa hồ cũng cố ý muốn để nàng kế thừa y bát đối nàng yêu mến có thừa. Lưu tại nơi này, so đi theo người đi Kim Châu Thành muốn tốt Âu Dương Minh Nguyệt lại thuận miệng nói, vậy mà đối Trần Dương thậm chí thiên thai tông hết thảy, đều rõ như lòng bàn tay. Nhìn qua vị này đại trưởng lão không để ý tới thế sự, trên thực tế lại là nhìn rõ mọi việc, liền không có chuyện gì có thể giấu giếm được con mắt của nàng. Có thể trở thành hạo thiên tông như thế siêu cấp tông môn đại trưởng lão, chỉ huy mấy trăm ngàn đồ chúng, há chỉ là tu vi cao mà thôi. Tiêu phàm trầm ngâm một lúc, nói, đại trưởng lão, có thể hay không chỉ hoãn 7 ngày lại đi. Ta còn có chút sự tình, cần bàn giao nàng kỳ thật, tiêu phàm là muốn lợi dụng cái này 7 ngày, vì Trần Dương luyện chế đủ nhiều đan dược. Từ khi chấp trưởng ma diễm thành đại quyền đến nay, tiêu phàm ngày đêm vì thủ thành sự tình vất vả, thậm chí ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có, nơi nào có thời gian vì Trần Dương luyện đan. Bây giờ lại đem rời xa, vô luận như thế nào, đều muốn vì nàng lưu lại chút đan dược, chỉ ít tại nàng ngưng kết nguyên anh trước đó, không cần làm, nữa đan dược sự tình phí công phí sức. Đương nhiên, tiêu phàm cũng có thể đem linh thảo linh dược giao cho Trần Dương, để nàng tự hành luyện đan phục dụng. Nhưng thuật luyện đan, tuyệt không phải thời gian sớm chiều liền có thể tinh thông. Đồng dạng nguyên liệu, từ hắn đến luyện, tỷ lệ thành đan liền xa ở những người khác phía trên, mà lại đan dược chất lượng cực dai. Ở địa cầu thời điểm, nhàn hạ thời điểm, tiêu phàm cũng dạy qua Trần Dương luyện đan, bất quá loại chuyện này, lại rất cần thiên phú. Trần Dương cố nhiên là kim thuộc tính thuần linh thể, nhưng ở luyện đan bên trên thiên phú chỉ là bình thường. Luyện 10 lô đan dược có thể thành công 2-3 lần, coi như vô cùng ghê gớm. Cho dù tiêu phàm tài đại khí thô, không quan tâm lãng phí, Trần Dương luyện ra đan dược, dược hiệu lại há có thể cùng hắn tự mình luyện chế đánh đồng. 7 ngày, Âu Dương Minh Nguyệt lại nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu một cái. Được đa tạ đại trưởng lão tiêu phàm thoảng qua hạ thấp người. Âu Dương Minh Nguyệt khoát tay áo. Hỗn nguyên thượng nhân cùng tiêu phàm liền là cáo từ, rời đi đại trưởng lão thanh tu chỗ, hai người sóng vai đi ra ngoài, hỗn nguyên thượng nhân đột nhiên hỏi, tiêu đạo hiếu, người trước kia nghe nói qua thiên hương ngọc lộ A. À. Tiêu phàm bận biểu tức nói, tại hạ cô lậu quả văn, trước đây lại là không từng nghe nói qua hỗn nguyên thượng nhân khẽ vuốt cầm, nói, thiên hương ngọc lộ mặc dù đại danh đỉnh đỉnh, nhưng chân chính nghe nói qua loại này nghịch thiên linh dược người, xác thực không nhiều. Nghe nói cái này thiên hương ngọc lộ chỉ có tại đã từng từng sinh ra trời sinh thánh linh phương mới có thể xuất hiện tiêu phàm giật này cả mình trời sinh thánh linh kia làm sao có thể tại chúng ta dạng này dưới cùng giao diện sao sẽ sinh ra trời sinh thánh linh coi như tại huyền linh thượng giới sau trưởng thành trời sinh thánh linh cũng là tối cao đẳng cấp đại năng hùng ngồi kim tự tháp đỉnh cao nhất bế nghĩa thiên hạ quan sát chúng sinh hỗn nguyên thượng nhân cười cười nói chúng ta dạng này dưới cùng giao diện mặc dù không thích hợp trời sinh thánh linh trưởng thành, lại có thể sinh ra trời sinh thánh linh. Cứ việc loại này tỷ lệ rất nhỏ, thường thường một cái giới cùng giao diện cần trên 10.000 năm thậm chí là mấy chục ngàn năm thời gian, mới sẽ sinh ra một đầu trời sinh thánh linh, nhưng loại tình hình này đúng là tồn tại. Khi còn bé, trời sinh thánh linh sẽ tại thấp cùng giao diện sinh trưởng, sắp thành niên thời điểm, thì sẽ trực tiếp phi thăng thượng giới. Nếu không, chúng ta toa ma giới như thế nào lại có nhiều như vậy có thánh linh huyết mạch hậu duệ thì ra là thế, tiêu phàm bừng tỉnh đại ngộ. Tiêu phàm không có đi thấy Trần Dương, trực tiếp trở lại tự mình tu luyện mật thất, nhưng cũng không có lập tức liền bắt đầu luyện đan, ống tay áo lắc một cái, hơn 10 mặt trận kỳ trận bàn bắn ra, bày ra một cái đơn giản nguyễn trận, đem mật thất cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Ngón tay khẽ động, cuồn cuộn cát vàng từ thúy chiếc nhẫn màu xanh lục bên trong bắn ra, một cái xoay quanh, liền chui xuống lòng đất không thấy bóng dáng. Sau đó, tiêu phàm đem hắc lân triệu hoán đi ra, để nàng cảnh giới mật thất an toàn. Hi hi, chủ nhân, ngươi lại muốn đi vào, càn khôn đỉnh, bên trong A. hắc lân ngẹo đầu, cười hi hi nói. Mỗi cách một đoạn thời gian, tiêu phàm liền muốn nguyên thần xuất khiếu, tiến vào càn khôn đỉnh bên trong, nghỉ ngơi một trận. Đa số thời điểm, là đang nghiên cứu càn khôn đỉnh bên trong không gian quy tắc, có không ít lĩnh ngộ. Tự nhiên, thủy tổ tàng bảo các cũng là mau mau đến xem, nhưng liên tục mấy lần, đều không công mà lui, tại tàng bảo các bên trong, không có đạt được cái gì chỉ dẫn. Những cái kia đóng chặt ngọc thất bên trong, đến cùng cất giấu cái gì kỳ chân dị bảo, tự nhiên cũng là không được biết. Tiêu phạm ý thức được, cũng không phải là hắn mỗi lần tiến dai, thủy tổ đều sẽ ban thưởng mới bảo vật, chỉ có tại cần gấp nhất trước mắt mới có bảo vật ban thưởng. Vào xem tiêu phàm vuốt vuốt hắc lân cái đầu nhỏ, mỉm cười nói. Hắc lân liền ôm cổ của hắn, tại trên mặt hắn hôn một cái, nói, người yên tâm đi thôi, cam đoan không ai sẽ đánh nhiễu người được tiêu phàm nhẹ gật đầu, liền là ngồi xếp bằng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, dần dần nhập định. Bỗng nhiên bên trong, thân thể nhẹ nhàng chấn động, thần thức ly thể, bốn phía một trận gợn nước ba động qua đi, tiêu phàm liền từ chiếu trong vách hiện thân mà ra. Xung quanh tình hình, vẫn như cũng là như thế quen thuộc, toàn bộ đình viện yên lặng, không có chút nào huyên náo. Tiêu phàm chậm rãi đạp lên hành lang, hướng hậu viện đi đến, hậu viện cũng là yên tĩnh, từng dãy nhà trệt vẫn còn, thanh dương tổ sư lại không thấy bóng dáng rất sớm trước kia thanh dương tổ sư liền từ nơi này biến mất nhưng lại không biết đi nơi nào bất quá tiêu phàm biết nói càn khôn đỉnh dạng này không gian trí bảo trong bụng là thật có thể từ thành thiên địa rộng lớn vô so thanh dương tổ sư khắp nơi đều có thể an thân tiêu phàm không có dừng lại trực tiếp đi hậu viện đi tới thủy tổ tàng bảo các trước nín hơi ngưng thần tàng bảo các cửa đá từ từ mở ra tiêu phàm nhanh chân đi vào cửa đá tại sau lưng khép kín vừa vừa đi tiến vào thủy tổ tàng bảo các bên trong tiêu phàm liền là trong lòng vui mừng hắn cảm nhận được kia thần bí chỉ dẫn tàng bảo các lại một lần nữa có phản ứng lập tức tiêu phàm y theo chỉ dẫn chi lực chậm rãi hướng về phía trước mấy lần chuyển biến về sau tại một gian ngọc thất trước đó ngừng lại chỉ dẫn chi lực đến tận đây biến mất ngọc cửa phòng bên trên khảm nạm lấy một cái tinh xảo hỗn độn đồ án cứ việc tiêu phàm dưới mắt tu vi đã đến nguyên anh trung kỳ cùng hắn tiến vào càn khôn đỉnh bên trong lúc không thể so sánh nổi. Nhưng ở đây, mặc kệ hắn là kim đan sơ kỳ tu vi, hay là nguyên anh trung kỳ tu vi, đều không có gì khác nhau. Hỗn độn đồ án đối khảo nghiệm của hắn, mãi mãi cũng là địch mạnh càng mạnh. Tiêu phàm hít một hơi thật sâu, đem thần niệm chi lực dần dần thấm vào đến hỗn độn đồ án bên trong. Trước mắt rộng mở trong sáng, vậy mà đến một chỗ hoa trong viên, xa xa, có một nói bóng người màu trắng, chắp tay đứng ở phồn hoa bên trong, tựa hồ ngay tại nghe hương ngắm hoa. Vừa thấy được đạo này thẳng tắp bóng lưng, tiêu phàm trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, xông tới một cỗ cảm giác là lạ. Đạo này bóng lưng đối với hắn mà nói, cực kỳ quen thuộc. Nhưng đây không phải hắn cảm giác là lạ nguyên nhân, về phần đến cùng là chuyện gì xảy ra, tiêu phàm trong lúc nhất thời, bắt không được trọng điểm, đành phải toàn bộ tinh thần đề phòng, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Người áo trắng kia chỉ là chuyên tâm ngắm hoa, phảng phất căn bản liền chưa từng phát giác có người chính đang đến gần. Tiêu phàm tại người áo trắng sau lưng hơn 10 trượng chỗ đứng vững, hai tay liền ôm quyền, cao giọng nói, vị huynh đài này. Một câu chưa nói xong, liền lại im bặt mà dừng, dù là tiêu phàm nhất quán chấn định, giờ phút này cũng không chịu được mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Người áo trắng kia chậm rãi xoay người lại, trường thân ngọc lập, dung mạo tuấn lãng, thần thái nho nhã, khí độ nghiễm nhiên, nhưng chẳng phải là tiêu phàm mình khó trách vừa rồi hắn luôn luôn có một cỗ cực độ cảm giác quái dị, lại cũng không nghĩ ra, ở đây nhìn thấy bóng lưng của mình. Áo trắng tiêu phàm nhìn qua hắn, cũng là mỉm cười, từ tốn nói, ngươi đến rồi. Ta ở đây đợi ngươi thật lâu, ngữ khí ung dung, không màng danh lợi tự nhiên, giống như tiêu phàm ngày thường nói chuyện, giống như đúc, không có chút nào biến dạng. Trong chấp nhóm này, ngay cả tiêu phàm chính mình cũng hoài nghi, đến cùng cái kia mới là thật mình. Ngươi là ai? Tiêu phàm cưỡng chế khiếp sợ trong lòng chi ý, trầm giọng hỏi, trong mắt bắn ra sắc bén phong mang, trong lòng đề phòng chi ý, nháy mắt đề cao đến đỉnh điểm. Áo trắng tiêu phàm lại là không thèm để ý chút nào, bình tĩnh như lúc ban đầu, mỉm cười nói, ta chính là ngươi ngươi chính là ta. Vậy ngươi ở đây làm cái gì? Ta chờ ngươi tới đánh bại ta. Tiêu phàm song mi nhẹ nhàng một dương, nói, đã ngươi chính là ta, vậy ta tại sao phải đánh bại ngươi? Áo trắng tiêu phàm vẫn như cũ rủ bận vẫn ung dung, mỉm cười nói, địch nhân đáng sợ nhất chính là mình, chỉ có đánh bại mình mới có thể nâng cao một bước. Đạo lý này, người hẳn là minh bạch tiêu phàm lắc đầu, ánh mắt dao động, hướng nhìn bốn phía, lại chỉ thấy vườn hoa nơi xa, một mảnh hỗn độn, hiển nhiên nơi này không gian rất nhỏ, chỉ có bọn hắn đặt chân cái này một mảnh nhỏ địa phương. Thấy tiêu phàm cũng không có xuất thủ chi ý, áo trắng tiêu phàm khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, cổ tay khẽ đảo, màu đỏ sậm viêm linh chi nhật, nổi lên, nắm trong tay, mũi đao nghiêng nghiêng chỉ xuống đất, Cầm đao tư thế đều cùng Tiêu Phàm là giống nhau như đúc. "Ta chính là ngươi, chú ý, ta muốn xuất thủ." Áo trắng Tiêu Phàm ngữ khí vẫn như cũ nhu hòa, không mang mảy may ngang ngược chi khí. Tiêu Phàm trong lòng run lên, đang muốn mở miệng, trước mắt lam mang lấp lánh, Viêm Linh Chi nhận nháy mắt liền bổ tới trước mắt, xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Áo trắng Tiêu Phàm vậy mà tại nháy mắt liền đem Viêm Linh Chi nhận uy năng kích phát đến cực hạn, dù coi như là Tiêu Phàm mình, vội vàng ở giữa, chỉ sợ cũng khó mà làm được. Dưới sự kinh hãi, tiêu phàm lui về phía sau, khẽ vươn tay, cũng đem viêm linh chi nhận nắm trong tay, trở tay một đao, liền hướng áo trắng tiêu phàm tật bổ mà đi, chính là như ý bát quái trong đao đảo khách thành chủ lợi hại chiêu số. Áo trắng tiêu phàm khẽ cười một tiếng, viêm linh chi nhận lắc một cái, liền đem một đao này thế công hóa giải, vậy mà cũng là như ý bát quái đao chiêu số. Môn tuyệt kỹ này, chính là tiêu phàm ở địa cầu thời điểm học được phàm tục ở giữa võ thuật, theo lý tại toa ma giới tuyệt đối không người nhận biết ai ngờ cái này áo trắng tiêu phàm lại phát huy ra, tiêu phàm trong lòng kinh ngạc càng sâu, trên tay lại không có chút nào dừng lại, đao pháp biến đổi, đảo mắt hóa thành đại khai đại hợp lục hợp đao pháp, từng bước giành trước. Áo trắng tiêu phàm tiện tay hóa giải, không để ý, tựa hồ đối với tiêu phàm mỗi một chiêu xuất thủ, đều rõ như lòng bàn tay, có thể liệu trước tiên cơ. Một tiếng thanh thúy chim hót, thẳng lên cửu tiêu, ngân rực lôi bằng hư ảnh nổi lên, lập tức ẩn vào tiêu phàm thể nội, áo trắng tiêu phàm khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, trong chấp nhoáng, trên lưng cũng nhiều một đôi cánh chim màu bạc, hai cánh khẽ vỗ, cuồng phong phá mặt như đao. Cũng không biết qua bao nhiêu thời điểm, tiêu phàm hóa thân thành cao mấy trượng cự nhân, ở trên cao nhìn xuống, một trường đánh ra. Long tượng nặng tay, áo trắng tiêu phàm không kinh hoàng chút nào, thân thể nhoáng một cái, đón gió căng phồng lên, khoảnh khắc cũng cao tới mấy trượng, thiết quyền vung vẩy, hướng tiêu phàm mãnh kích mà đi, trong miệng đồng dạng một tiếng quát khẽ, long tượng nặng tay. Oanh, quyền trưởng tương giao, hai người đều đều thân thể đại chấn, cùng nhau bay ngược về đằng sau. Tiêu phàm chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị chấn đau nhức Lại nhìn áo trắng tiêu phàm, lại chỉ là có chút nhân lại lông mày, liền là thần sắc như thường, bình chân như vải, cổ tay khẽ đảo, ngân hồ lập lòe, lôi quang tháp nổi lên, hai mắt một mực tiếp cận cách đó không xa tiêu phàm, tiện tay một dương, lôi quang tháp bay vụt mà lên, tại không trung hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, lôi quang lượn lờ, thật là không uy phong. Tiêu phàm hít một hơi thật sâu, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, như là mũi tên, hướng về phía trước kích bắn đi. Phích lịch một tiếng, ngân sắc lôi hồ đánh mạnh mà hạ, tại cái này điện quang thạch hỏa nháy mắt, tiêu phàm thân thể quỷ dị một trận vặn vẹo, bỗng nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thuấn di thuật, ta cũng sẽ, áo trắng tiêu phàm khẽ cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái, cũng muốn thi triển thuấn di thuật. Đúng lúc này, bên người một trận gợn nước ba động, tiêu phàm hiện thân mà ra, thủ đoạn rũi ra, liền tóm lấy áo trắng tiêu phàm bàn tay, bắt quá chặt chẽ, mặc cho áo trắng tiêu phàm dẫy ruộn như thế nào, đều là phí công. Đã ngươi chính là ta ta chính là ngươi, kia còn đánh cái gì? Không bằng hợp làm một thể, tiêu phàm mỉm cười nói, áo trắng tiêu phàm trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thân thể dần dần bắt đầu vặn vẹo, sau một lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đình viện vẫn như cũ, phồn hoa vẫn như cũ, phảng phất nơi này cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tiêu phàm đầu não có chút một choáng, thần niệm chi lực nháy mắt từ không gian hỗn độn trở lại bản thể, đứng tại ngọc thất trước đó. Ngọc thất đại môn, đã lặng yên mở ra, tiêu phàm lắc một cái ống tay áo, chậm rãi đi vào. Ngọc thất bên trong tình hình, như là tiêu phàm mỗi lần tiến đến đồng dạng, trống rỗng, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí. Chỉ có ngọc thất một bên trên vách tường, đứng thẳng một đạo điện thờ, trong bàn thờ, cung phụng một cái pho tượng, áo đen váy đen, khuôn mặt như vẽ, sinh động như thật phiêu nhiên có suốt trần vẻ đẹp nhìn thấy pho tượng này tiêu phàm không khỏi hơi sững sờ pho tượng kia vậy mà cùng hắn tại thiên diệu cung bí điện nhìn thấy tòa kia mỹ nữ pho tượng cực kỳ tương tự chợt nhìn còn tưởng rằng là cùng một người chỉ là thiên diệu cung tổ sư bà bà pho tượng làm sao lại xuất hiện tại thủy tổ tàng bảo các bên trong có lẽ các nàng cũng không phải là cùng một người lại có lẽ thiên diệu cung bí điện cung phụng tòa kia mỹ nữ điêu khắc cũng không phải là thiên diệu cung khai phái tổ sư, mà là một người khác hoàn toàn. Mà cái này hai cái điều khác, cũng đều cùng thiên diệu tiên tử nước Thanh Nhu có bảy tám phân thần như. Trong lúc nhất thời, tiêu phàm cũng như rơi vào sương mù dày đặc. Điện thờ trước đó ngọc trên bàn, trưng bày một mảnh ngọc giản, một chồng phù lục, cùng hai bình ngọc. Tiêu phàm không người xá dài, cùng cung kính kính hành lễ đã xong, lúc này mới cầm lấy kia phiến ngọc giản, nhẹ nhàng dán tại trên chán, thần niệm chi lực thấm vào trong đó thiên diệu thần phù, bốn cái lóng lánh hắc mang chữ lớn, dẫn đầu ánh vào tầm mắt của hắn. Cái này đúng là một bản phù lục bí kíp, mà lại lấy thiên diệu làm tên, thật chẳng lẽ cùng thiên diệu cung có liên hệ. Tiêu phàm đều có chút hồ đồ. Bảy ngày sau đó, Âu Dương Minh Nguyệt, hỗn nguyên thượng nhân, tiêu phàm rời đi ma diễm thành. Ninh khinh ngữ, áo bảo đen thiếu niên, lang tông chủ bọn người, xuất lĩnh nhạc Tây Quốc chín đại ma tông hạch tâm đệ tử, đồng loạt cung tiến đến ngoài thành. Tiến đưa trong đội ngũ, không có nhìn thấy Trần Dương thân ảnh. Cái này là dựa theo tiêu phàm phân phó làm, ma diễm thành mặc dù đứng vững ma thú đại quân tấn công mạnh, sống sót sau tai nạn, nhưng nhạc Tây quốc chín đại ma tông xếp hạng, tài nguyên phân phối, giữa lẫn nhau hợp tung liên hoành, lại tất nhiên cùng trước đó khác nhau rất lớn. Tiêu phàm tại ma diễm thành thời điểm, khiếp sợ hắn tại chỗ chém giết hắc ma vương hiển hách huy phong, cũng bởi vì ma thú công thành sắp đến, không người dám có dị động. Bây giờ tiêu phàm rời đi, tình hình hiển nhiên sẽ dần dần trở nên khác biệt. Cứ việc tại sau này tương đối dài trong một khoảng thời gian, Ninh khinh nữ chính là nhạc Tây quốc mới tu chân giới lãnh thổ, cũng khó đảm bảo không ai đối Trần Dương bất lợi. Cho nên, Tiêu Phàm để Trần Dương không muốn tại trước mọi người lộ diện, bảo trì điệu thấp vì tốt. Thời gian kế tiếp, Trần Dương mục tiêu duy nhất chính là cố gắng tiến dai. Sớm ngày đột phá đến nguyên anh cảnh giới, an toàn của mình mới có bảo hộ. Chỉ ít tại nhạc Tây địa khu, một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, liền đã coi như là tương đối hiếm thấy có đầy đủ năng lực tự vệ. Cũng may tiêu phàm cho Trần Dương lưu lại đầy đủ đan dược, lại đưa mấy kiện pháp bảo cho nàng phòng thân, liệu tất có những đan dược này phụ tá, tăng thêm Trần Dương bản thân thuần linh thể, tiến giai tốc độ hẳn là xa xa nhanh hơn thường nhân. Có lẽ lần sau gặp lại lúc, Trần Dương sớm đã trở thành nguyên anh tu sĩ. Đến lúc đó liền có thể cầm sắt hòa minh, song túc song phi. Có Âu Dương Minh Nguyệt cùng hỗn nguyên thượng nhân tại, quay lại Kim Châu Thành, tự nhiên thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Bất quá khi tiến vào Kim Châu thành thời điểm, Âu Dương Minh Nguyệt cùng hỗn nguyên thượng nhân đều rất tốt che giấu thân phận chân thật của mình. Bằng không mà nói, hai vị này vừa hiện thân, còn không phải lập tức gây nên toàn bộ Kim Châu thành oanh động. Liền xem như toàn bộ Hoắc Sơn Quốc, chỉ sợ đều sẽ luống cuống tay chân. Không phải nói Hoắc Sơn Quốc tu chân giới chưa thấy qua hậu kỳ đại tu sĩ, thực tế hai vị này quá không giống bình thường. Kim Châu thành cảnh giới, rõ ràng so trước kia phải nghiêm khắc phải nhiều. Cứ việc man hoang trì địa ở xa bên ngoài mấy chục triệu dặm, nhưng man hoang thế giới phát sinh tình hình, hay là khiến Kim Châu thành 10 điểm khẩn trương. Giao diện đại chiến khởi động lại truyền ngôn, sớm đã ở trong thành truyền đi sôi trào dương dương, đối tương lai cực đoan sầu lo tạo thành không khí khẩn trương, bao phủ cả tòa thành trì. Tiêu phàm tại trở về Bách Hùng bang ngày đó, lại lần nữa rời đi Kim Châu Thành, đi thành chỉ phía đông nghìn dặm xa Đại Hương Sơn Mạch. Nơi đó, năm năm qua vẫn luôn là xa gần cấp thấp tu sĩ cấm địa, không người dám tại tới gần. Thiên diệu tiên tử vẫn luôn tại đại hương núi trong động phủ bế quan. Dòng dã 5 năm, năm không có cùng tiêu phàm gặp mặt qua. Nhưng lần này, tiêu phàm nhưng lại không thể không quấy dày nàng tu luyện. Đại hương sơn động phủ trong mật thất, tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử ngồi đối diện nhau. Thiên diệu tiên tử thần sắc như trước vẫn là lãnh lãnh đạm đạm, cùng trước kia cũng không có có cái gì đặc biệt khác biệt. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, câu này tục ngữ dùng tại hai người bọn họ trên thân, lại là không có chút nào phù hợp. Thật giống như đêm hôm đó, là một cái ngoài ý muốn. Thiên diệu tiên tử đã sớm đem kia hết thảy quên mất. Tiêu chân nhân là khải đế quân tử, từ cũng sẽ không mặt dạn mày dày, lộ ra mê đắm bộ dáng, cứ việc tại tiêu chân nhân ở sâu trong nội tâm. Là thực tế không muốn làm cái này quân tử, đối mặt thiên diệu tiên tử dạng này khó gặp đại mỹ nữ, lại từng có qua tiếp xúc ra thịt. Vợ chồng chi thực, quỷ tài nguyện ý làm cái gì cầu thí quân tử bất quá thiên diệu tiên tử khí sắc, nhìn qua muốn so 5 năm trước tốt hơn nhiều, đã từng tổn thất nghiêm trọng bản mệnh chân nguyên. Trải qua 5 năm qua không ngừng tu luyện cùng đại lượng linh đan diệu dược không thành, đã khôi phục 7-8 phần, tự nhiên, so sánh với thời kỳ toàn thịnh, kia còn kém xa lắm, nhưng cũng không còn là khó khăn lắm tiến giai đại tu sĩ lúc cảnh giới. Tiêu phàm không nói hai lời, đưa tay phải ra ba ngón tay, khoác lên nàng trắng noãn trên cổ tay trắng, hai mắt nhắm lại, tinh tế bắt mạch, thật lâu, mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Bất kể nói thế nào, thiên diệu tiên tử thân thể là tốt đẹp, thể nội kia tà mị chi khí, rốt cuộc triệt để loại trừ, bỏ đi cái hỏa tâm phúc. Tình hình của ngươi, giống như cùng năm năm trước có khác biệt rất lớn, tinh lực như vậy tràn đầy. Thiên diệu tiên tử mí mắt buông xuống, từ tốn nói. Mặc dù là hỏi thăm, lại cũng không nhìn về phía tiêu phàm. Nàng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng tiêu phàm thể nội các loại biến hóa. Năm năm này, Tiêu Phàm vẫn luôn đang không ngừng tu luyện Vô Cực Long Tượng Công. Có long tượng chính khí đang tăng thêm, Vô Cực Long Tượng Công tiến cảnh, quả nhiên là một ngày ngàn dặm. Tiêu Phàm cảnh giới mặc dù còn dừng lại tại Nguyên Anh trung kỳ, hơn nữa là Nguyên Anh trung kỳ mở đầu giai đoạn, nhưng hắn thể lực cường thịnh, lại vượt xa khỏi cùng giai tu sĩ, đuổi sát hậu kỳ đại tu sĩ tiêu chuẩn. Nếu chỉ luận nhục thân cường hoành, thậm chí rất nhiều phổ thông hậu kỳ đại tu sĩ, rất có thể còn không bằng hắn. Tiêu Phàm cười cười, nói: đây đều là vô cực long tượng công công lao. Long tượng tổ sư tử viết vốn, làm ta được ích lợi không nhỏ thiên diệu tiên tử khẽ vuốt cầm, lập tức lạnh nhạt hỏi, người tìm đến ta, có chuyện gì? Lời này hỏi được, ta nghĩ ngươi, tiêu phàm kém chút liền thốt ra. Đương nhiên, tối hậu quan đầu tiêu chân nhân hay là bao ở miệng của mình, đem đến miệng lời nói ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, không nói hai lời, từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra kia phiến ngọc giản, đưa cho thiên diệu tiên tử. Thiên diệu tiên tử hơi hơi kinh ngạc nhìn qua hắn một chút, lập tức đem ngọc giản dán tại trên chán, thần thức dần dần thấm vào đi vào, liễu diệp song mi lập tức dương lên, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra giật mình thần sắc, bật thốt lên nói, đây là thiên diệu cung truyền thừa. Ngô, giống như cũng không hoàn toàn là, lại sau một lúc lâu, thiên diệu tiên tử lại tự lẩm bẩm nói. Sắc mặt không ngừng biến ảo, trọn vẹn gần nửa canh giờ trôi qua, thiên diệu tiên tử mới nhẹ nhàng thở vào một cái, để ngọc giản xuống, trong mắt nhưng như cũ lộ ra 10 điểm mê võng thần sắc, nhìn qua tiêu phàm, hỏi, ngọc giản này ở đâu ra? Tiêu phàm nhẹ nói, có phải là có cảm giác đã từng quen biết? Lại là nhẹ nhàng đem thiên diệu tiên tử đặt câu hỏi lách đi qua. Càn khôn đỉnh bên trong có khác càn khôn, thủy tổ tàng bảo các dạng này cơ mật, bây giờ lại không phải cùng thiên diệu tiên tử nói chuyện thời điểm, không phải không tin được nàng, mà là dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn cần thảo luận. Thiên diệu tiên tử nhẹ gật đầu, nói, đâu chỉ là giống như đã từng quen biết, ta có thể khẳng định, thiên diệu cung phù lục chi thuật, chính là từ quyển bí kíp này chi bên trong lưu truyền tới nay. Chỉ bất quá quyển bí kíp này bên trong ghi lại phù lục chi thuật. Xa so với chúng ta thiên diệu cung truyền thừa tinh diệu hơn được nhiều, đầy đủ được nhiều. Cùng quyển bí kíp này vừa so sánh, thiên diệu cung 10.000 năm truyền thừa phù lục bí thuật, cũng là bản thiếu. Tiêu phàm khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ, Cùng hắn kế thừa vô cực truyền thừa chính có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, rất nhiều công pháp đều là tàn khuyết không đầy đủ. Đạt được ngọc giản này chi sơ, tiêu phàm liền nhận định cái này trong ngọc giản ghi lại phù lục chi thuật. Cùng thiên diệu cung truyền thừa có cực kỳ mật thiết liên quan, thiên diệu tiên tử truyền thụ cho huyễn ảnh của hắn phân thân phương pháp luyện chế, cái này thiên diệu thần phù bên trong liền có ghi chép, mà lại càng đơn giản hơn. Thiên diệu tiên tử luyện chế huyễn ảnh phân thân, cần dùng đến thiên diện Nga chứng, thiên diện Nga số lượng cực kỳ ít ỏi, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vì vậy, huyễn ảnh phân thân cũng liền lộ ra cực kỳ chân quý, tùy tiện không nỡ vận dụng. Mà ở thiên diệu thần phù bên trong, lại ghi chép có huyễn ảnh phân thân phù phương pháp luyện chế, chỉ phải hiểu được chế phù chi pháp, dùng kim phù lá. Bên trên cùng phù bút cùng ngàn linh huyết, liền có thể vẽ ra huyễn ảnh phân thân phù, hiệu quả không tại dùng thiên diện Nga chứng trùng luyện chế huyễn ảnh phân dưới khuôn mặt. Trong ngọc giản ghi lại chế phù chi thuật, xa không chỉ cái này một loại còn có rất nhiều phù lục tiêu phàm quả thực là chưa từng nghe thấy tỷ như nói triệu linh phù chính là loại này chưa từng nghe thấy phù lục dựa theo ngọc giản miêu tả tối cao đẳng cấp triệu linh phù có thể hoàn chỉnh phục chế một người chẳng những phục chế bộ dáng của người này còn có thể phục chế người này toàn bộ bản sự dựa theo trên địa cầu công nghệ cao miêu tả chính là nhân bản dùng phù lục nhân bản ra một cái hoàn chỉnh mình đến nhân bản ra người này có được cùng bản tôn giống nhau như đúc bản lĩnh thật giống như tiêu phàm tại ngọc cửa phòng bên trên hỗn độn đồ án bên trong gặp phải cái kia áo trắng tiêu phàm kỳ thật chính là tối cao cấp bậc triệu linh phù kiệt tác ngay cả tiêu phàm chính mình cũng không có cách nào thắng được hắn trước đó tiêu phàm cho tới bây giờ không nghĩ tới phù lục chi thuật còn có thể như thế nghịch thiên đương nhiên dùng triệu linh phù sáng tạo ra cái này mình không thể thời gian dài tồn tại phù lục chi lực hầu như không còn phù linh hoạt tức biến mất không còn tâm tích Tên này cường đại phù linh đến cùng có thể tồn tại bao lâu thời gian, liền nhìn chế phù người bản thân tại phù lục chi thuật bên trên tạo nghệ, cùng chế phù tài liệu yêu khuyết mà định ra. Bất quá chi ít, lấy tiêu phàm hiện hữu cảnh giới cùng tiêu chuẩn, muốn luyện chế loại này tối cao đẳng cấp triệu linh phù, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Ngay cả thiên diệu tiên tử đều chịu không đến bên cạnh. Nếu như thượng đẳng chế phù vật liệu đầy đủ, ngược lại là có khả năng luyện chế ra ban đầu đẳng cấp triệu linh phù, huyễn hóa ra một cái cùng mình giống nhau như đúc phù linh, tại một ít đặc biệt phương diện, có một kích chi lực. Cái này liền đã vô cùng ghê gớm, nếu phối hợp huyễn thuật sử dụng, uy lực to lớn, khó mà đánh giá. Nếu là có thể đem địch nhân dụ nhập huyễn trong trận, lấy triệu linh phù phối hợp huyễn thuật, lại thêm không gian chi lực, kia càng là địch nhân ác mộng. Mà định ra thân phù, chân nguyên phù những này thần diệu phù lục phương pháp luyện chế, trong ngọc giản cũng ghi lại nhất thanh nhị sở. Tiêu phàm cổ tay khẽ đảo, một con sinh sắn bình ngọc nổi lên, đây là đang thủy tổ tàng bảo các chi ở bên trong lấy được, cũng đưa cho thiên diệu tiên tử. Thiên diệu tiên tử mở ra nắp bình, một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh xông vào mũi. Không sai, đây chính là ngàn linh thú máu tươi, dùng để luyện chế phù lục, là vạn năng chốc lát, thiên diệu tiên tử khẳng định nói. Tiêu phàm đã sớm biết, muốn luyện chế bên trên cùng phù lục, phải dùng linh thú chi huyết, mà lại khác biệt phù lục muốn dùng khác biệt linh huyết. Tỷ như vẽ hỏa linh phù, không có khả năng dùng thủy thuộc tính yêu thú thú huyết, như thế sẽ không có hiệu quả chút nào. Cứ như vậy, cần siêu tập các loại thú huyết, thực tế quá nhiều. Mà ngàn linh thú chi huyết, lại là vạn năng phù máu. Mặc kệ cái gì thuộc tính phù lục, đều có thể dùng ngàn linh huyết sẽ vẽ, hiệu quả cực dai, mảy may cũng không tại cái khác linh thú phù huyết chi hạ. Bất quá cái này ngàn linh thú cực kỳ hiếm thấy, nghe nói mang theo 10 điểm nồng đậm thánh linh huyết mạch, bản thân thực lực cực kỳ cường đại, bình thường nguyên anh tu sĩ dám có ý đổ với nó, chắc chắn sẽ biến thành nó trong bụng thức ăn ngon. Tiêu phàm chạy không ít phường thị cửa hàng, tham gia không ít giao dịch hội đấu giá hội, chưa từng thấy ngàn linh huyết. Lại tại thủy tổ tàng bảo các đạt được hai bình, quả nhiên là vạn sự sẵn sàng. Có lẽ tại sắp đạp lên tầm bảo hành trình bên trong, những này linh phù có thể cử đi không tưởng được công dụng. Tiêu phàm, một cái lệnh nhà thanh âm xuyên thấu vách đá, tại tiêu phàm vang lên bên tai. Thiên diệu tiên tử song nghi cao lại, nói, không phải nói 10 năm về sau sao. Không thể nghi ngờ, nàng cũng nghe được, đây chính là Âu Dương Minh Nguyệt Thanh Âm. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, nói, đổi chủ ý, muốn đổi tại giao diện đại chiến khởi động lại trước đó, trước tìm tới thiên hương ngọc lộ giao diện đại chiến. Thiên diệu tiên tử sau nghi nhau càng chặt hơn, năm năm này nàng vẫn luôn đang bế quan chữa thương, biến hóa của ngoại giới hoàn toàn không biết, bỗng nhiên bên trong nghe tới giao diện đại chiến bốn chữ, từ là hơi kinh ngạc. Tiêu Phàm gật gật đầu, ống tay áo lắc một cái, triệt hồi động phủ bốn phía cấm chế, cửa động từ từ mở ra. Dưới mắt tự nhiên không có thời gian đến cho thiên diệu tiên tử giải thích, đem Âu Dương Minh Nguyệt phơi tại bên ngoài rõ ràng bất thường. Bất quá lại cũng chỉ có tiêu phàm đứng dậy đi cửa hang đón lấy, thiên diệu tiên tử vẫn như cũng ngồi ở trong mật thất, không có chuyển ổ. Mỹ nữ luôn luôn rất kiêu ngạo, ngược lại là rất hàn tĩnh chỗ hỗn nguyên thượng nhân vuốt râu mỉm cười nói. Một nhóm ba người đi tiến vào thiên diệu tiên tử tính tọa mật thất, Thiên Diệu Tiên tử khẽ vuốt cầm, xem như bắt chuyện qua. Hỗn Nguyên Thượng nhân ôm quyền nói, "Nhạc Tây Hỗn Nguyên tử, gặp qua Thiên Diệu đạo bản Thiên Diệu Tiên tử rốt cuộc thoảng qua động dung, đứng dậy, chỉnh đốn trang phục làm lễ, nói, "Thượng nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón." Thứ tội nàng tự nhiên đã sớm cảm ứng được Âu Dương Minh Nguyệt bên người còn có một vị cực kỳ cường đại đồng đạo, nguyên lai tưởng rằng là Hạo Thiên Tông một vị khắc hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng chưa từng nghĩ vậy mà là uy trấn Nhạc Tây địa khu Hỗn Nguyên Thượng nhân, sớm biết như thế, cũng không nên thất lễ. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn thiên diệu tiên tử một chút, chậm rãi nói, thủy đạo bạn, tình hình có biến, chúng ta nhất định phải sớm hành động. Mời đạo hữu đưa người cất dấu tấm bản đồ kia lấy ra đi thiên diệu tiên tử nhẹ gật đầu, cổ tay khẽ đảo, kia phiến tàn tạ ngọc bài liền nổi lên. Mặc dù nàng đối Âu Dương Minh Nguyệt bỗng nhiên thay đổi chủ ý rất xem thường, nhưng việc này quyền chủ đạo không tại trên tay mình, cũng cũng không cần phải nói thêm cái gì. Âu Dương Minh Nguyệt sở dĩ hướng bọn hắn thỏa hiệp, mục tiêu cuối cùng chính là thiên hương ngọc lộ trên một điểm này cùng nàng vẫn lấy không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Âu Dương Minh Nguyệt cũng không khách khí, ống tay áo lắc một cái, đem ngọc bài cuốn đi, lập tức tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, trên ngọc bài lập tức hào quang tỏa sáng. tại mật thất không trung hiện ra một đạo hình ảnh, chính là ngọc bài bên trong ghi lại địa đồ. sau đó Âu Dương Minh Nguyệt lại từ mình chữ vật vòng tay bên trong lấy ra mặt khác hai mảnh ngọc bài dập khuôn máy móc, đem hình ảnh bắn ra đến không trung ba mảnh trên ngọc bài ghi lại địa đồ rất nhanh liền liều lại với nhau. Tạo thành một bức càng lớn địa đồ, nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải một bức bản đồ, mà là nửa bức. Mặc dù mọi người đều chưa từng gặp qua toàn bộ bản đồ, nhưng từ trước mắt bắn ra tại không chung hình ảnh đến xem. Ba mảnh trên ngọc bài khắc họa địa đồ, nhiều nhất chỉ có toàn bộ bản đồ một nửa. Nhìn chăm chăm cái này nửa bức bản đồ nhìn một lát. Hỗn nguyên thượng nhân không khỏi khe khẽ thở dài, nói, Nguyệt tiên tử, nếu như chỉ có cái này một nửa địa đồ, sợ là chúng ta ba cái một cùng ra tay. Đều lực có chưa đến, chuyện không biết quá nhiều, bói toán chỉ đạo có mức cực hạn Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, thế nhưng thời gian cấp bách, vô luận như thế nào đều muốn thử một lần đối điểm này, hỗn nguyên thượng nhân cũng không phản đối. Bây giờ chỉ cần có tìm tới Thiên Hương Ngọc Lộ một tia hy vọng, hắn đều tuyệt không buông tha, lại càng không cần phải nói, cái này còn có nửa bước bản đồ, sẽ còn đủ ba vị bói toán đại sư. Tiêu phàm sau nghi có chút một dương, nói, hai vị đạo hữu có ý tứ là, lấy bói toán chi pháp, từ cái này nửa bức bản đồ bên trên thôi diễn ra còn lại tin tức. Nói cách khác, muốn dùng bói toán chi pháp, đem còn lại nửa bức bản đồ bổ đủ. Cứ việc tiêu phàm bản thân là một vị đại thuật sư, cực kỳ tinh thông bói toán chi pháp, vẫn cảm thấy ý tưởng này không khỏi quá điên cuồng. Thuật sư không phải thần côn, cái này khiến tiêu phàm lập tức nhớ tới trên địa cầu đã từng lưu truyền một chuyện cười đã biết tiểu minh năm nay 6 tuổi, cầu mặt trời thể thích. Trừ cái đó ra, người còn có khác càng dễ làm hơn pháp sao. Âu Dương Minh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại. Vì cái gì không nghĩ biện pháp đi tìm còn lại nửa bức bản đồ. Đây cũng là thôi diễn nội dung tiêu phàm lập tức tỉnh ngộ, bói toán kết quả, sai lệch quá nhiều, ai biết sẽ được cái gì chỉ dẫn. Kết quả tốt nhất, đương nhiên là trực tiếp chỉ hướng còn lại nửa bức bản đồ, nhưng cũng khó nói, kia nửa bức bản đồ cũng sớm đã hủy hoại rơi, không tồn tại nữa tại thế gian. Đã như vậy, kia việc này không nên chậm chế, hiện tại liền bắt đầu đi. Hỗn Nguyên Thượng Nhân nói, ừm, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, không nói hai lời, lúc này khoanh chân ngồi xuống, trắng loãn trong bàn tay nhỏ, nhiều hai mảnh trúc quẻ. Cái này hai mảnh trúc quẻ nhìn qua cực kỳ cổ xưa, cùng phàm tục thế giới người bình thường sử dụng bình thường trúc quẻ không có gì khác biệt, không chút nào thu hút. Âu Dương Minh Nguyệt khoanh chân ngồi ngay ngắn, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, bảo quang lưu chuyển, một cỗ nhàn nhạt, nhạt uy áp chi khí thấu thể mà ra, tự nhiên tại nàng quanh người hình thành một cái kết giới. Cầu nguyện một lát, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng đem chúc quẻ ném xuống, chúc quẻ trên mặt đất mở ra, Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, lại đem chúc quẻ thu hồi, lần nữa nói lẩm bẩm. Trong quá trình này, Tiêu Phàm rõ ràng cảm ứng được mật thất xung quanh thiên địa nguyên khí, có chút hỗn loạn, tựa hồ bị Âu Dương Minh Nguyệt khuấy động lại nhìn hỗn nguyên thượng nhân bên kia, lại là một phen khác tình hình, chân đạp thất tinh phương vị, tay trái chắp sau lưng, tay phải khẽ vuốt sâu dài, chậm rãi dạo bước, tay trái ngón cái nhanh chóng tại ngón trỏ ngón giữa trên ngón vô danh vừa đi vừa về di động, bất quá trong chốc lát, hỗn nguyên thượng nhân nguyên bản mặt đỏ thắm sắc liền trở nên có mấy phân tái nhợt, đỉnh đầu dâng lên từng sợi xương trắng. Cho thấy phải cái này bói toán chi thuật, cực kỳ hao phí tâm lực. Trong mật thất thiên địa nguyên khí, bị khuấy động được lợi phát hỗn loạn, không ngừng quay cuồng lên. Tiêu phàm thì tại mật thất khác một bên ngồi xuống, cổ tay khẽ đảo, một cái hộp ngọc nổi lên, mở hộp ngọc ra, trịnh trọng kỳ sự lấy ra 50 đầu thái hạo thần thi. Cái này thi cỏ còn ở địa cầu thời điểm, hắn vừa mới xuất sư thời điểm, tự mình tiến về phục hy đại đế mộ dẫm đến thi cỏ, trải qua nhiều năm như vậy tâm thần mổ luyện, sớm đã cùng mình tâm ý tương thông, có thông linh kỳ hiệu. Tiêu phàm đem 50 đầu thái hạo thần thi cầm ở trong tay, thần sắc trang nghiêm, trong miệng nhẹ nhàng cầu nguyện, nguyên bản liền lăn lộn không thôi thiên địa nguyên khí, bắt đầu bắt đầu cuồng bạo. Như bọn hắn dạng này bói toán tông sư, một người ở đây lên quẻ. Nghịch thiên mà đi, đều đủ để gây nên thiên địa lực lượng cường lực phản kích, lại càng không cần phải nói ba người đồng thời xem bói, cái này tiểu tiểu trong mật thất, còn không phải mở nồi. Nhưng lấy ba người bọn họ tu vi, nhưng cũng là không thèm để ý chút nào. Thiên diệu tiên tử lẳng lặng đứng tại tiêu phàm bên người. Đồng dạng toàn thân bảo quang lưu chuyển, thể nội lộ ra chân nguyên chi lực, đem Tiêu Phàm cũng bao phủ nó hạ. Nàng phòng bị không phải thiên địa lực lượng phản phệ, mà là Âu Dương Minh Nguyệt. Mặc dù dưới mắt Âu Dương Minh Nguyệt muốn nhờ Tiêu Phàm chi lực đi tìm Thiên Hương Ngọc Lộ, nhưng ai cũng khó có thể cam đoan Âu Dương Minh Nguyệt sẽ không bỗng nhiên đối Tiêu Phàm cùng nàng hạ thủ. Đối Âu Dương Minh Nguyệt đến nói, một cái hòa đợi hợp tác đồng bạn, kém xa một cái bị quản chế tại mình, thời thời khắc khắc nghe theo phân phó tùy tùng tới bất lo lấy nàng cùng tiêu phàm ở giữa cảnh giới phát giác, thẳng nếu quả nhiên đối tiêu phàm xuất thủ, thật đúng là khó lòng phòng bị. Thiên diệu tiên tử nhìn qua đối tiêu phàm lãnh lãnh đạm đạm, không có chút nào vợ chồng chi tình. Lại bị cái này lơ đãng tiểu động tác tiết lộ nội tâm bí mật. Đối đây, tiêu phàm cũng không thèm để ý, trịnh trọng việc đem một đầu thi cỏ lấy ra, để ở một bên. Sau đó đem còn lại thi cỏ một phân thành hai. Hệ nói, đại diễn số lượng 50, nó dùng 40 có 9, phân mà vì hai lấy tượng 2, treo một lấy tượng 3, thiệt chi lấy 4, lấy tượng 4 mùa. Về kỳ với lạc, lấy tượng nhuận, 5 tuổi lại nhuận, cho nên lại lạc sau đó treo. Trong mật thất thiên địa nguyên khí, không ngừng lăn lộn, cuồng nộ phun trào, dần dần hình thành một cái mạnh mẽ vòng xoáy, tại mật thất trên không không ngừng xoay tròn, liên tục không ngừng mà đối Âu Dương Minh Nguyệt, hỗn nguyên thượng nhân cùng tiêu phàm phát động công kích, ba người lại làm như không thấy, chỉ là chuyên chú vào động tác trong tay của mình. Loại trình độ này thiên địa lực lượng phản kích, còn chưa đủ lấy đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn trong mật thất cuồng phong dần dần gào thét trọn vẹn một canh giờ trôi qua gào thét cuồng phong dần dần ngừng thiên địa nguyên khí hình thành mạnh mẽ vòng xoáy cũng một chút xíu tán loạn bình tĩnh lại âu dương minh nguyệt thể nội lộ ra kia cỗ nhàn nhạt uy áp chi khí cũng thu liếm không gặp hai mắt bình tĩnh chằm chằm lên trước mặt hai mảnh cổ xưa chúc quẻ nửa ngày mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhẹ nói phương bắc hỗn nguyên thượng nhân lông mày có chút nhau phương bắc hai chữ này cho ra tin tức thực tế quá mức mơ hồ. Bọn hắn đang đứng ở Nam Châu Đại Lục Tây Nam Bộ, cái gọi là phương Bắc, không biết ra sao chờ rộng lớn, kéo dài ngàn tỷ bên trong xa, bao hàm Nam Châu Đại Lục bên trên tuyệt đại bộ phân thổ địa. Nhưng Âu Dương Minh Nguyệt lại chỉ nói hai chữ này, liền là ngậm miệng lại, lại không mở miệng. Quẻ tượng phía trên, cũng chỉ có như thế một điểm nhắc nhở, dù là nhiều lời một chữ, cũng có thể sinh ra lừa dối, cùng quẻ tượng chỉ dẫn đi ngược lại. Lũ lụt, hỗn nguyên thượng nhân lập tức cũng nói ra hai chữ hai chữ này so sánh với âu dương minh nguyệt phương bắc còn muốn không giới hạn lấy nam châu đại lục chi rộng lớn có thể coi là lũ lụt chính không biết có bao nhiêu giang hà hồ nước chẳng lẽ còn có thể khắp nơi tìm kiếm quá khứ liền coi như bọn họ có dạng này thời gian tinh lực khắp nơi đi tìm kiếm mục tiêu lại là cái gì đâu bọn hắn muốn tìm kiếm thứ gì quẻ tượng bên trên thế nhưng là một điểm gợi ý đều không có hai người kìm lòng không được hướng tiêu phàm nhìn qua tiêu phàm trước mặt, bày ra một cái quẻ tượng, càn bên trên càn hạ, quẻ càn, tiêu phàm lông mày nhíu chặt, hai mắt một mực tiếp cận cái này quẻ càn, trên trán trong bất chi bất giác chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi. Lặn long tại uyên, thật lâu, tiêu phàm mới nhẹ nhàng nói ra bốn chữ. Quân tử chờ thời, muốn giỏi về bảo tồn mình, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đây là quẻ càn tiềm long nguyên ý, nhưng kết hợp bọn hắn muốn xem bói mục đích, bốn chữ này tựa hồ còn có ám chỉ gì khác về phần đến cùng là chỉ hướng phương nào, tiêu phàm trong lúc nhất thời cũng khó có thể tác giải. Lặn long tại uyên, Âu Dương Minh Nguyệt lại bỗng nhiên dơ lên song nghi, một vòng vẻ vui mừng, từ nàng trong mắt nhanh chóng lướt qua, tựa hồ đã có đoạt được. Nói như vậy, lời đồn đại kia không phải là thật, chúng ta thật đúng là muốn hướng Hắc Uyên chi địa chạy lên một chuyến Hắc Uyên. Ngay cả hỗn nguyên thượng nhân đều lấy làm kinh hãi, thiên diệu tiên tử càng là sắc mặt biến hóa, tựa hồ cái này Hắc Uyên chi địa là cái cực kỳ hung hiểm chỗ. Học uyên chi địa, Tiêu Phàm cũng hơi có nghe thấy. Nghe nói kia là Bắc Minh biển cả chỗ sâu một cái vực sâu, xâm nhập đáy biển không biết bao sâu. Hết lần này tới lần khác ở nơi đó, lại có một chỗ không gian độc lập, đem vạn trượng nước biển đều che đậy bên ngoài, nhân loại có thể ở trong đó sinh tồn. Không hề nghi ngờ, đây là không gian dị biến kết quả. Về phần tại sao sẽ có loại này không gian dị biến, lúc nào xuất hiện dị biến, tự nhiên đã không thể kiểm tra. Tại nghe đồn rằng Hắc Uyên là ngoài vòng pháp luật chi địa. Tu chân giới không ít đại gian cự ác, bị người đuổi giết phải trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, cuối cùng đều trốn đến Hắc Uyên chi địa. Chỉ cần giao nạp đầy đủ phí tổn cho Hắc Uyên lãnh chúa, liền sẽ thu hoạch được Hắc Uyên che chở, không còn thụ truy nã truy sát. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi gây bao lớn phiền phức, chỉ cần trốn đến Hắc Uyên, liền có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, không có người có thể đến Hắc Uyên đi bắt ngươi quy án. Tiêu Phàm đối Hắc Uyên chi địa hiểu rõ, chính là nhiều như vậy. Hắn cũng là thỉnh thoảng nghe đến người khác nói đến Hắc Uyên, hai người kia đối Hắc Uyên tình hình, hiểu cũng không nhiều, Tiêu Phàm chỉ là coi như một cái không đáng tin cậy nghe đồn tới nghe, vẫn chưa truy đến cùng. Hiện tại xem ra, nơi này còn thật tồn tại, đồng thời ngay cả Hỗn Nguyên thượng nhân, Thiên Diệu tiên tử dạng này nổi tiếng lâu đời hậu kỳ đại tu sĩ, đều đối Hắc Uyên rất có cảnh giác. Nguyệt tiên tử vì sao cảm thấy, việc này cùng Hắc Uyên tương quan? Âu Dương Minh Nguyệt sóng mắt lưu chuyển, từ tốn nói, phương Bắc, lũ lụt, lặn long tại huyên. Ba cái này hợp lại cùng nhau, đạo huynh chẳng lẽ không cảm thấy được đang có chị A. Hỗn nguyên thượng nhân nhẹ nhàng vuốt vuốt sâu dài, vẫn như cũng có chút không hiểu bộ dáng. Đạo huynh chẳng lẽ quên, năm đó Bắc Minh đại địa nổi danh nhất, danh sưng bói toán thứ nhất, thần toán tử. Thần toán tử ứng linh trạch, hỗn nguyên thượng nhân thốt ra, thần sắc càng thêm kinh ngạc. Đúng, chính là hắn hỗn nguyên thượng nhân lập tức lắc đầu liên tục, nói, thế nhưng là người này chẳng lẽ còn tại nhân thế a à? Đạo huynh vì sao cho là hắn đã vẫn lạc rồi? Âu Dương Minh Nguyệt hỏi ngược lại, hỗn nguyên thượng nhân vuốt dâu nói, nếu như ta nhớ được không sai. Người này thành danh, hẳn là sớm tại 400 năm trước đi. Khi đó hắn liền đã danh mãn Bắc Minh Đại Địa, danh xưng Bắc Minh thứ nhất bói toán đại sư. Mặc dù ta không cùng người này mưu qua mặt, nhưng từ trong truyền thuyết suy luận, lúc ấy người này hẳn là liền đã có nguyên anh hậu kỳ cảnh giới về sau nghe nói không biết nguyên nhân gì, làm tức giận nguyên linh giáo đại giáo tôn. Vị kia đương đại linh vương ban xuống lệnh treo giải thưởng, muốn lấy hắn trên cổ đầu người. Mức thưởng chi cao, quả thực là trước nay chưa từng có. Nói đến đây, hỗn nguyên thượng nhân ánh mắt hữu ý vô ý ở giữa tại thiên diệu tiên tử cùng tiêu phàm trên mặt đảo qua. Cho tới nay, hạo thiên tông đối thiên diệu tiên tử cùng tiêu phàm treo thưởng cũng không có hủy bỏ, vẫn như cũng là giá trên trời mức thưởng. Chỉ bất qua biết nội tình người, ai cũng sẽ không lại đem cái này treo thưởng coi ra gì. Nhưng mà hạo thiên tông đối thiên diệu tiên tử cùng tiêu phàm mở ra mức thưởng. Cùng năm đó nguyên linh giáo đại giáo tôn ban xuống lệnh treo giải thưởng, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Cũng không biết vị kia thần toán tử ứng linh trạch đến cùng làm sao đắc tội sảng khoái thay mặt linh vương, quả thực đem hắn hận thấu xương, vậy mà mở ra như thế khiến người cơ hồ hoàn toàn không dám tin mức thưởng. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, nói là có chuyện như vậy. Nhưng kia bút treo thưởng, không phải cho tới nay đều không người nhận lấy a à. hỗn nguyên thượng nhân nhẹ nhàng lắc đầu nói không người nhận lấy không có nghĩa là không người bắt đến ứng linh trạch nghe nói đại giáo tôn thậm chí tự thân xuất mã đương đại linh vương thế nhưng là công nhận ngộ linh kỳ tu sĩ nam châu đại lục đứng đầu nhất đại cao thủ thần toán tử coi như lại khó lường chỉ sợ cũng trốn không thoát một vị ngộ linh kỳ cao nhân truy sát a à. ngộ linh kỳ tu sĩ tiêu phàm sắc mặt cũng là hơi đổi âm thầm hút một ngụm khí lạnh Ngộ Linh Kỳ tu sĩ là toa ma giới dạng này dưới cùng giao diện tối cao đẳng cấp đại năng giả, Nam Châu đại lục mặc dù rộng lớn vô ngần, được vinh dự người tu chân thiên đường. Nhưng Ngộ Linh Kỳ cao nhân, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền ngay cả ngàn năm trước danh xưng chính đạo thứ nhất tông vô cực môn, cũng không phải mỗi một thời đại đều có Ngộ Linh Kỳ cao nhân tỏa chấn. Bình thường mà nói, Ngộ Linh Kỳ tu sĩ vẻn vẹn chỉ là cái nghe đồn. Tỷ như thập đại chính đạo tông môn cùng thập đại ma đạo tông môn tông chủ, chỉ muốn thành danh lâu ngày, lại không thường thường tại ngoại giới lộ diện, đều sẽ bị suy đoán đã tiến giai ngộ linh kỳ, hoặc là ngay tại hướng ngộ linh kỳ xung kích. Bình thường tại cái này thập đại chính đạo cùng ma nói trong tông môn, luôn có mấy vị ngộ linh kỳ cao nhân tồn tại, nhưng đến cùng là những người kia đột phá bình cảnh này, đạp lên vĩnh sinh đại đạo, nhưng Thủy chung đều là một câu đố, cần rất nhiều năm về sau mới có thể giải khai. Thật giống như Âu Dương Minh Nguyệt trước mắt đã đạt tới Nguyên Anh Hậu kỳ đại tu sĩ cực hạn thọ nguyên, nếu như tiếp qua 200 năm, Hạo Thiên Tông đại trưởng lão vẫn không có thay người, kia ngoại giới liền sẽ nhao nhao phỏng đoán, Âu Dương Minh Nhật đã tiến giai đến hiểu linh kỳ. Nếu nàng đã vẫn lạc, kia Hạo Thiên Tông hẳn là sẽ mặt khác đề cử một vị đại trưởng lão tiếp nhận vị trí của nàng. Mà Nguyên Linh giáo đương nhiệm đại giáo tôn, bị tôn xưng là linh vương vị kia, lại là công nhận Ngộ Linh Kỳ tu sĩ, hắn đã từng trước mặt mọi người thi triển qua Ngộ Linh Kỳ tuyệt đại thần thông, đắp lên trăm tên nguyên anh tu sĩ tận mắt chứng kiến, trong đó chỉ ít có mấy vị hậu kỳ đại tu sĩ, đây là một vị siêu cấp như nhân, vị kia thần toán tử đắc tội một vị ngộ linh kỳ tu sĩ, bị đại giáo tôn thân từ truy sát, có thể tránh thoát đi may mắn không chết khả năng xác thực rất thấp. Lại càng không cần phải nói, phương Bắc Nguyên Linh giáo danh xưng thập đại ma đạo tông môn một trong, bản thân thực lực cực kỳ hùng hậu, trong giáo còn có mấy vị tu vi không tại thần toán tử phía dưới hậu kỳ đại tu sĩ. Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng hiện lên một sợi mỉm cười, chậm rãi nói, nếu như là bình thường hậu kỳ tu sĩ, đúng là rất khó từ đại giáo tôn thủ hạ đào thoát, nguyên linh giáo có rất nhiều kỳ lạ thủ đoạn, khiến người ta khó mà phòng bị. Bất quá ứng linh trạch là một ngoại lệ, đạo huynh cũng không nên quên hắn ngoại hiệu hỗn nguyên thượng nhân nao nao, kìm lòng không được lại vuốt vuốt dâu dài, trầm ngâm. Nguyệt tiên tử nói là, ứng linh trạch bỏ chạy hắc huyên chi địa. Âu Dương Minh Nguyệt thoảng qua gật đầu, nói, tại Bắc Minh, hoặc là nói tại toàn bộ Nam Châu Đại Lục, có thể tránh thoát một tên ngộ mộ linh kỳ cao nhân đuổi bắt, cũng chỉ có như vậy mấy chỗ cấm địa. Nghe nói ứng linh trạch không phải thuần chính nhân loại tu sĩ, mà là mang theo dao long huyết mạch nửa người. Cho nên hắn tự xưng là linh trạch vương hậu đại, ngay cả danh tự đều gọi làm ứng linh trạch. Cho nên, hắn nhất có thể địa phương có thể đi, hẳn là hắc huyên chi địa linh trạch vương. Vị này thần toán tử đạo hiếu, có hắc long thần huyết mạch. Tiêu phàm kinh ngạc hỏi, nghe đồn rằng, phương bắc hắc long thần, tên gọi linh trạch vương. Hắn tự xưng là dạng này, nhưng người này xác thực cực kỳ tinh thông thủy thuộc tính thần thông, ngay cả trên đầu đều dài lấy hai con sừng rồng, hơn phân nửa hẳn là không giả tiêu phàm nghĩ nghĩ, nói, thế nhưng là, nếu như hắn thật đắc tội sảng khoái thay mặt linh vương, coi như trốn đến hắc huyên chi địa, chẳng lẽ liền có thể đào thoát đại giáo tôn truy sát a à? Kia hắc huyên chi địa, thật thần kỳ như thế, phải biết, đại giáo tôn là ngộ linh kỳ tu sĩ, mà lại thống lĩnh danh sương ma đạo mười đại tông môn một trong nguyên linh giáo, thực lực không tại hạo thiên tông, thái thượng tông cùng siêu cấp tông môn phía dưới. Nếu như hắn thật hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt cho được ứng linh trạch chẳng lẽ kia hắc huyên chi địa chủ nhân còn dám cùng một tên ngộ linh kỳ tu sĩ đối nghịch thậm chí hướng toàn bộ nguyên linh giáo khai chiến trừ phi vị này trong truyền thuyết hắc huyên lãnh chúa cũng là ngộ linh kỳ cao nhân âu dương minh nguyệt không trả lời ngay tiêu phàm cái nghi vấn này mà là nhìn thiên diệu tiên tử một chút thiên diệu tiên tử từ tốn nói trong truyền thuyết hắc huyên chi địa là cái không gian độc lập đối tất cả tu sĩ cảnh giới đều có cực mạnh áp chế to lớn cấm chế chi lực sẽ để cho rất nhiều người vừa tiến vào hắc nguyên lập tức liền cảnh giới giảm lớn rất nhiều thần thông đều không thi triển ra được tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu nói thần kỳ như vậy kỳ thật cùng loại không gian độc lập tiêu phàm đã từng gặp qua thiên diệu cung bí điện chính là như nhau chỉ bất quá thiên diệu cung bí điện không gian rất nhỏ linh khí không đủ không gian áp lực cũng không phải quá lợi hại coi như tiêu phàm không có tùy thân mang theo càn khôn đỉnh lấy hắn đối không gian chi lực lĩnh ngộ cũng có thể ngăn cản được Nghĩ đến cái này nổi tiếng lâu đời Hắc Uyên chi địa, nó hung hiểm chỗ, xa không phải thiên diệu cung bí điện có thể so sánh. Tại Hắc Uyên chi địa, một tên hậu kỳ tu sĩ thần thông, chưa hẳn liền có thể mạnh hơn sơ kỳ tu sĩ. Ngược lại là tinh thông luyện thể thuật pháp thể song tu người tại Hắc Uyên có thể như cá gặp nước. Nghe nói trước đây thật lâu, liền có một tên ngộ linh kỳ tu sĩ tiến vào Hắc Uyên đi bắt người. Hỗn Nguyên thượng nhân nói đến đây, thoảng qua dừng lại một chút. Tiêu Phàm hỏi, kết quả như thế nào? vẫn lạc rơi hốn nguyên thượng nhân từ tốn nói. Tên kia ngộ linh kỳ tu sĩ vẫn lạc rơi, chẳng những không có bắt đến người, tự thân ngược lại vẫn lạc tại hắc nguyên chi địa hốn nguyên thượng nhân nói, song nghi cũng không khỏi phải nhau. Tiêu phàm có chút trợn tròn mắt, tại toa ma giới dạng này dưới cùng giao diện, ngộ linh kỳ tu sĩ đã là tối cao đẳng cấp đại năng, tùy thời đều tại chuẩn bị phi thăng lên giới, chứng thực vĩnh sinh chi đạo. Tại tiêu phàm trong tưởng tượng, dạng này ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất siêu cấp cường giả, Trừ phi vẫn là tại lớn thiên kiếp dưới, nếu không thế gian này cũng đã không người có thể tổn thương đến bọn hắn. Tại cơ duyên xảo hợp thời điểm, đánh bại một tên ngộ linh kỳ tu sĩ, có lẽ miễn cưỡng còn có thể làm được, nhưng là diệt sát một tên ngộ linh kỳ tu sĩ, lại là gian nan vô so. Tu vi đến loại cảnh giới đó lão quái vật, ai không có mấy lần bảo mệnh tuyệt chiêu. Hắc Uyên là một ngoại lệ Âu Dương Minh Nguyệt nói một cách đơn giản nói. Kia là một cái không gian độc lập, vô cùng có khả năng ra vào đều có đặc thù yêu cầu dù coi như là ngộ linh kỳ tu sĩ, cũng không thể ở nơi đó tới lui tự nhiên. Mà lại, chân thực cảnh giới còn lớn thụ áp chế. Bằng không mà nói, ngộ linh kỳ tu sĩ dù là coi là thật không địch lại, cũng đều có thể lấy thong rong đào thoát. Tiêu phàm lập tức giật mình, khó trách hỗn nguyên thượng nhân cùng thiên diệu tiên tử vừa nghe đến Âu Dương Minh Nguyệt muốn đi hắc huyên chi địa, đều lộ ra trần chờ thần sắc. Nguyệt tiên tử, đây cũng chỉ là phỏng đoán chi từ hỗn nguyên thượng nhân nhíu mày nói. Ngươi nói thần toán tử đi Hắc Uyên, dù ai cũng không cách nào chứng minh. Hắn đã 400 năm chưa từng trên giang hồ lộ mặt qua, bị đại giáo tôn diệt sát khả năng cực cao. Vì như thế một loại hư vô mờ mịt khả năng, liền mạo hiểm đi sông Hắc Uyên chi địa, có phải là quá điên cuồng chút. Đã quẻ tượng là như thế chỉ dẫn, cái này Hắc Uyên chi địa, nhất định phải đi một chuyến Âu Dương Minh Nguyệt không thối lui chút nào, nhẹ nói, ngữ khí lại là chém đinh chặt sắt, không có chút nào khoan nhượng. Cực Bắc chi địa tại tầm thường người nghĩ đến, là cực độ khổ hàn đất cằn sỏi đá, ít ai lui tới, đất tuyết nhìn dặm. Kỳ thật không phải, cái này cực bắc chi địa, bị hai cái siêu cấp đại tông trưởng khống. Một chính một tà, chính chính là chân vũ môn, danh xưng thập đại chính đạo tông môn một trong, trong môn nhân tài cường thịnh, cao thủ nhiều như mây. Trưởng giáo chân nhân danh xưng chân vũ thần quân, uy trấn bắc địa, thế lớn vô so. Chân vũ môn cung phụng chân vũ đại đế, đã bắc cực huyền thiên thượng đế, còn đen, cho nên lại bị tôn xưng là hắc đế. Tại chân vũ môn cực thịnh thời điểm, đã từng một trận đưa thân Nam Châu đại lục 10 đại tông môn ba vị trí đầu. Bất quá từ khi ngàn năm trước, phô cực môn ngoài ý muốn xuống dốc, qua nhiều năm như vậy, đã không có một cái quyền uy có quan hệ chính đạo 10 đại tông môn xếp hạng. Phô cực môn tại thời điểm là công nhận chính đạo thứ nhất tông, địa vị không người có thể dung chuyển. Chân vũ môn, Hạo Thiên tông, Thái Cực môn, Thái Thượng tông, Thái Ất môn, Phục Ma chùa cùng chính đạo siêu cấp đại tông thì theo sát phía sau, nhưng xếp hạng cũng không cố định. Bất quá những tông môn này nhưng đều là không hề nghi ngờ có thể xếp vào thập đại tông. Mà ta thì là huyền âm bắc cực cung, còn gọi là bắc cực huyền âm giáo. Huyền âm giáo cũng liệt tên thập đại ma nói trong tông môn, mặc dù thế lực so sánh với chân vũ môn hơi thua, nhưng cũng tranh lệch không xa. Nhiều năm qua, cùng phương nam cách đó không xa nguyên linh giáo giao hảo, tương hỗ là ô dù, cũng là đủ để cùng chân vũ môn giữ lẫn nhau không dưới, lực lượng ngang nhau. Âu Dương Minh Nguyệt một nhóm đầu tiên đi chính là chân vũ môn trưởng khống địa bàn. Vì không làm cho cực bắc tri điệu oanh động, mọi người tự nhiên đều làm cần thiết che giấu, đem khí tức áp chế ở Nguyên Anh Sơ Kỳ tả hữu. Một đám Nguyên Anh Sơ Kỳ tu sĩ kết bạn đồng hành, không đến mức để quá nhiều người ghé mắt, nhưng cũng sẽ không dễ dàng dẫn tới hạng giá áo túi cơm ngấp nghé. Bằng không mà nói, lấy Âu Dương Minh Nguyệt cùng hỗn nguyên thượng nhân thân phận, chân vũ môn là nhất định phải gióng chống khua chiêng nghinh tiếp. Lúc này, Âu Dương Minh Nguyệt nhưng không có tâm tình cũng không có thời gian cùng người xã giao vãng lai. Một đoàn người thẳng tới Bắc Minh Biển cả bờ biển, nơi này có một cái thành nhỏ, nó tác dụng địa vị ước chừng cùng man hoang thế giới biên giới cửu hoa thành tương đương, làm tiến về Bắc Minh Biển cả săn bắt động vật biển căn cứ tân tiến, đại lượng động vật biển thợ săn ở đây bổ sung cần thiết vật tư, lại thành quần kết đội, tiến về Bắc Minh Biển cả chỗ sâu săn bắt động vật biển. Bắc Minh chi địa động vật biển vật liệu giao dịch, xa so thiên nhai biển tắc vuông biển cùng nội hải động vật biển vật liệu giao dịch muốn hưng thịnh nhiều, các loại tài liệu chân quý tầng tầng lớp lớp. Ở bên trong lục thành thị tranh bể đầu 10 cấp yêu thú vật liệu, ở đây cũng chỉ bình thường mà thôi. Mà muốn tìm hắc huyên chi địa lối vào, nhất định phải tìm kiếm những cái kia kinh nghiệm phong phú động vật biển thợ săn làm dẫn đường. Cái này hắc huyên chi địa, không có một cái cố định cửa vào A. À? Tiêu phàm không chịu được truyền âm hướng thiên diệu tiên tử hỏi. Đối với Nam Châu đại lục tu chân giới các loại kỳ văn dị sự, hắn biết được được tự nhiên kém xa thiên diệu tiên tử nhiều như vậy. Thiên diệu tiên tử từ tốn nói, không có. Hắc huyên chi địa lối vào, cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại biến động. Có đôi khi hơn mấy tháng sẽ tại cố định khu vực vừa đi vừa về di động. Có đôi khi sẽ trực tiếp chuyển qua bên ngoài mấy vạn dặm, thậm chí hoàn toàn biến mất, nhiều năm về sau, lại từ mấy trăm ngàn bên trong thậm chí là một triệu bên trong bên ngoài mặt biển xuất hiện, cho tới bây giờ đều không có có ý đã định liền xem như những cái kia kinh nghiệm phong phú nhất động vật biển thợ săn. Cũng chưa chắc nhất định có thể tìm tới cửa vào, chỉ có thể tìm vận may nghe vào, thiên diệu tiên tử đối hắc huyên chi địa hết sức quen thuộc. Đây cũng có thể lý giải, dù sao nàng đã từng bị huệ thiên hào bọn người truy sát hai ba mười năm lâu. Xem trừng phàm là có thể cung cấp an toàn che chở chỗ, đều từng tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. Hắc huyên chi địa dạng này nổi danh địa phương, thiên diệu tiên tử kỹ càng hiểu rõ, chính là đương nhiên kỳ thật nhiều năm trước kia, Hắc Uyên chi địa trên đại lục thiết tiếp dẫn chỗ, phàm là muốn đi vào Hắc Uyên tránh hỏa tu sĩ. Có thể trực tiếp cùng những này tiếp dẫn ra liên hệ, chỉ cần có thể xuất ra nổi giá tiền, tiếp dẫn chỗ tự nhiên sẽ đem bọn hắn mang đi Hắc Uyên. Bất quá về sau, thần toán tử chọc giận Nguyên Linh giáo đại giáo tôn, Hắc Uyên những này tiếp dẫn chỗ liền bị phá hủy hầu như không còn. chân Vũ môn cùng Huyền Âm giáo đều phải cho đại giáo tôn mặt mũi này thiên diệu tiên tử lại thêm vài câu giải thích. Tại đáy biển chỗ sâu, là hắc huyên lãnh chúa định đoạt, dù coi như là đại giáo tôn dạng này ngộ linh kỳ cao thủ, đều có lo lắng, không muốn tùy tiện tiến vào, nhưng trên đại lục, nguyên linh giáo lại là thật sự quái vật khổng lồ. Tiêu phàm khẽ gật đầu một cái, Âu Dương Minh Nguyệt trực tiếp hướng trong thành một cái khách sạn đi đến, tựa hồ đối với nơi này tương đối quen thuộc. Những ngày này, bọn hắn liên tục không ngừng đi đường, mặc dù chủ yếu là dựa vào truyền tống trận truyền tống, nhưng ở một chút không có truyền tống trận liên thông thành chỉ ở giữa, còn phải dựa vào chính mình phi hành một hơi không ngừng đuổi tới cái này Bắc Minh biển cả bờ biển, thật đúng là có chút mệt mỏi, hơi sự tình nghỉ ngơi cũng tốt. Bất quá vừa đi tiến vào khách sạn, Tiêu Phàm liền biết mình nghĩ sai, Âu Dương Minh Nguyệt tiến vào căn này khách sạn, tuyệt không phải vì nghỉ ngơi. Hắn cùng Thiên Diệu Tiên Tử vốn là đi tại phía sau, lúc này càng là kìm lòng không được dừng lại bước chân, nháy mắt đề cao 12 phân cảnh giác cùng đề phòng chi ý. Bởi vì bọn hắn ở đây đồng thời cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí thức quen thuộc. Một tên khoảng 40 tuổi, người mặc màu đỏ tía cẩm bào uy nghiêm nam tử, nhanh chân tiến lên đón. Chính là hạo nhật môn môn chủ Huệ Thiên Hào, bọn hắn đã từng tử địch. Lại không nghĩ tới, sẽ ở đây gặp được Huệ Thiên Hào. Mà cùng Huệ Thiên Hào cùng một chỗ chào đón một tên khác mập mạp nam tử trung niên, tiêu phàm cũng giống vậy rất quen thuộc, chính là đại triệu nước đô lương thành tứ hải cư lão bản mang đại trưởng quỹ. Nếu như nói, ở đây gặp được Huệ Thiên Hào, tiêu phàm còn có thể hiểu được, dù sao hạo nhật môn là hạo thiên tông chi nhánh, Huệ Thiên Hào cũng coi là hạo thiên tông nửa cái môn nhân, tại Âu Dương Minh Nguyệt trước mặt nhất quán kính cẩn, giống như vãn bối đệ tử. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy mang trưởng quỹ cùng Huệ Thiên Hào ở cùng một chỗ, lại coi là thật không tưởng được. Huệ Thiên Hào đối tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử không tuân theo, chỉ là hướng Âu Dương Minh Nguyệt ôm quyền làm lễ, thoảng qua hạ thấp người, thấp giọng nói, đại trưởng lão. Nguyên bản thấy ai cũng cười rạng rỡ mặt béo tròn cực kỳ hòa khí, trời sinh thương nhân một cái mang đại trưởng quỹ, tại Âu Dương Minh Nguyệt trước mặt cũng cực kỳ kính cẩn cẩn thận, ôm quyền thở dài, dung mạo nghiêm nghị. Tại Nam Châu Đại Lục Đông Bắc Bộ, Âu Dương Minh Nguyệt danh vọng chi long, vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng, vô luận Huệ Thiên Hào hay là mang trưởng quý, đều là uy chấn một phương hậu kỳ đại tu sĩ, giờ phút này lại cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút vô lễ. Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, xem như đáp lễ. Tại Hạ Hạo Nhật môn Huệ Thiên Hào, gặp qua thượng nhân, kính đã lâu thượng nhân đại danh, hôm nay nhìn thấy, hạnh thế nào chi gặp qua đại trưởng lão về sau, Huệ Thiên Hào thần sắc biến đổi, mỉm cười ôm quyền cùng hỗn nguyên thượng nhân làm lễ. Hỗn nguyên thượng nhân mỉm cười nói, Huệ môn chủ khách khí, tại hạ bất quá là vắng vẻ chi địa một người rảnh rỗi ngươi, làm sao khắc khi. Hai người hàn huyên vài câu, Huệ Thiên Hào lập tức ngẩng lên thật cao đầu, cũng không để ý tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử. Lúc trước hắn một đường truy sát tiêu phàm hai người, còn nói mấy câu, bây giờ lại là kết xuống tử thù nếu không phải làm phiền âu dương minh nguyệt ở đây nói không chừng huệ thiên hào lập tức liền muốn xuất thủ đương nhiên lấy bây giờ thiên diệu tiên tử cùng tiêu phàm thực lực dù coi như thiên diệu tiên tử chưa khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh cảnh giới lấy một địch hai huệ thiên hào cũng là thắng ít bại nhiều huệ thiên hào loại thái độ này thiên diệu tiên tử càng là ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng hắn một chút tiêu phàm khóe miệng hiện lên mỉm cười cũng không để ý tới hắn huệ thiên hào như thế mang trưởng quỹ nhưng không có dạng này tấm chủ động tiến lên cùng hai người làm lễ. Tiêu đạo hiếu, cửu ngưỡng đại danh, ban đầu ở tứ hải cư thời điểm, đạo hiếu cải trang giả dạng, không muốn trương dương, đối mỗ cũng liền chưa từng cùng đạo hiếu thân cận nhiều hơn, thực tế là thất lễ mang trưởng quỹ mỉm cười nói, mập mạp trên mặt, thịt mỡ không ngừng run run. Tiêu phàm hơi cảm giác kinh, nói, đối huynh khi đó liền nhận ra tiêu mỗ đến rồi. Mang trưởng quỹ cười nói, khi đó tại hạ ngược lại thật không biết lê đạo hiếu chính là tiêu đạo hiếu dùng tên giả, không qua đạo hữu khí tức, tại hạ ngược lại là rất quen thuộc lúc ấy tại tứ hải cư đại hội đấu giá bên trên, mang trưởng quỹ cách xa xa cảm ứng một chút tiêu phàm khí tức, bây giờ lập tức liền đem tiêu phàm nhận ra được, cũng coi là thật bản lãnh. Tiêu phàm từ đáy lòng bội phục, lúc này cùng mang trưởng quỹ lại khách khí vài câu. Cái này khách sạn nhỏ rất là thanh tĩnh, mấy người tại cửa ra vào hàn huyên, nhưng cũng chưa gây nên quá nhiều người chú ý. Tự nhiên, Huệ Thiên Hào cùng mang trưởng quỹ cũng đều đem khí tức của mình ép đến Nguyên Anh Sơ Kỳ Tả hữu Bắc Minh biển cả bờ biển yêu thú thợ săn, nguyên anh kỳ tu sĩ có khối người, mấy tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tụ hội, bình thường cực kỳ. Đại trưởng lão mời tới bên này, Huệ Thiên Hào cũng không nói nhiều, đi đầu dẫn đường. Phút chốc, Huệ Thiên Hào liền dẫn mọi người đi tới một chỗ người điểm thanh tĩnh viện lạc. Tại cái này cực bắc chi địa, dõi mắt chỗ đến, đều đều là băng thiên tuyết địa màu trắng, nhìn thấy người con mắt đều đau nhức. Bỗng nhiên nhìn thấy dạng này một cái cỏ xanh như tấm đệm, hoa mộc sum xuê đình viện nhỏ, nhất thời làm lòng người ngực vì đó một sướng, rộng mở trong sáng, tựa hồ mấy ngày liền đi đường mệt nhọc, đều quét sạch sành xanh. Đồng thời cái này đình viện nhỏ bên trong, linh khí mờ mịt, 10 điểm nồng đậm. Xem ra lòng đất có rất không tệ linh mạch, tiêu phàm rất rõ ràng, đừng nhìn viện này rơi nhỏ, tiền thuê khẳng định không rẻ. Tại loại này bờ biển thành nhỏ, hết thảy đều quý. Dù sao những cái kia động vật biển thợ săn trong túi có là linh thạch, không có linh thạch cũng có bó lớn yêu thú vật liệu, từng cái eo quấn bạc triệu, làm ăn không kiếm bọn hắn linh thạch kiếm ai. Bất quá Huệ Thiên Hào cùng mang trưởng quỹ, đều là chân chính thổ hào, chút linh thạch này, từ sẽ không đặt tại trong mắt. Sáu người tại một gian xương phòng bên trong phân chủ khách ngồi xuống, sớm có thị nữ dâng lên linh trà linh quả. Tiêu phàm ánh mắt, không khỏi tại kia hai tên thị nữ trên thân dừng lại thêm một lát, một sợi vẻ kinh ngạc tại trong mắt nhanh chóng lướt qua. Cái này hai tên thị nữ đang lúc thanh xuân tuổi trẻ, có luyện khí kỳ linh lực ba động, dung mạo đẹp đẽ, dáng người thượng giai, nhưng những này, khẳng định không phải tiêu phàm chú ý nguyên nhân của các nàng. Mập mạp mang trưởng quỹ mỉm cười nói, tiêu đạo hữu có phải là cảm thấy cái này hai tên thị nữ có chút kỳ lạ. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm nói, đúng vậy, trên người các nàng, tựa hồ không vẻn vẹn chỉ có nhân loại khí tức, còn mang theo tộc khác loại khí tức huệ thiên hào tiếp lời đầu, lạnh lùng nói, các nàng vốn là hải tộc cùng nhân loại hỗn trùng, huyết mạch hỗn tạp không thuần từ đầu đến cuối, huệ thiên hào liền đối với hắn hai chưa từng có sắc mặt tốt tiêu phàm nhìn hắn một cái thân sắc nhàn nhạt âu dương đạo hiếu huệ thiên hào cũng phải cùng chúng ta cùng một chỗ hành động a à. vẫn luôn im lặng không nói thiên diệu tiên tử bỗng nhiên mở miệng hỏi có phần không khách khí một sợi hắc khí tại huệ thiên hào trên mặt bay lên âu dương minh nguyệt nhẹ nhàng gật đầu lạnh nhạt nói huệ đạo hiếu trong tay có hai mảnh ngọc giản hơn phân nửa địa đồ là hắn tìm được đương nhiên phải cùng chúng ta cùng một chỗ hành động về phần mang đạo hiếu chắc hẳn mọi người đều biết chính là tầm bảo đào kim hảo thủ, cũng là thiếp thân cố ý mời hắn tham dự lần này hành động tứ hải cư là đô lương thành lớn nhất cửa hàng một trong, đã từng bán ra qua không ít hiếm thấy đồ tốt. Tiêu phàm đập đến kia chiếc phong vũ tàu cao tốc, chính là mang trưởng quỹ cùng những người khác cùng một chỗ, tại nguyên linh giáo địa bàn bên trên khai quật đến cổ vật. Nói người này là tầm bảo đào kim hảo thủ, quả nhiên không sai. Hỗn nguyên thượng nhân ngắt lời nói, nghe đồn rằng, ngày đó hương ngọc lộ sinh tại thánh linh sinh ra chi địa, chính là một giới tinh khí nồng nặc nhất hội tụ chi địa, cùng bình thường cổ vật chôn giấu chỗ, chỉ sợ có chỗ khác biệt a. À. Lời nói này phải uyển chuyển, nhưng Hỗn Nguyên thượng nhân ý tứ lại không thể minh bạch hơn được nữa. Hắn tự nhiên cũng không nguyện ý tầm bảo trong đội ngũ lại tăng thêm hai người này. Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử gia nhập, biết rõ bọn hắn cùng Âu Dương Minh Nguyệt ở giữa có thù, Hỗn Nguyên thượng nhân liền cũng không lo lắng bọn hắn bắt tay hợp tác tới đối phó mình một người. Nhưng Huệ Thiên Hào cùng mang trưởng quỹ rõ ràng khác biệt, Huệ Thiên Hào cơ hồ chính là Hạo Thiên Tông người, tính được là Âu Dương Minh Nguyệt vãn bối đệ tử, mang trưởng quỹ mặc dù mặt ngoài cùng Hạo Thiên Tông cùng Âu Dương Minh Nguyệt đều không có có dính dấp, nhưng mà nội bộ đến cùng có thứ gì quan hệ, lại là không được biết. Lẫn nhau ở giữa, giao tình không ít chính là tất nhiên. Âu Dương Minh Nguyệt đã là một trong người đi đường trí cường giả, lại thêm hai tên hậu kỳ đại tu sĩ tương trợ, một khi phát sinh phân tranh, ai có thể cùng chúng chống lại. Đạo huynh nói được rõ ràng, đây chẳng qua là nghe đồn mà thôi thánh linh chi huyệt đến cùng là cái bộ dáng gì, người ta ai đều chưa từng thấy tận mắt, nhưng mang đạo hữu lại thấy tận mắt Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói. Ồ, lời vừa nói ra, hỗn nguyên thượng nhân, tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử đều lấy làm kinh hãi, ánh mắt đồng loạt rơi vào mang trưởng quỹ mập mạp trên mặt tròn. Mang trưởng quỹ vẫn như cũ mặt mang mỉm cười, mảy may cũng không có bởi vì hỗn nguyên thượng nhân chất vấn mà biểu hiện ra tức giận chi ý, nói, nói đến thánh linh chi huyệt, tại hạ ngược lại thật sự là là thấy tận mắt mặc dù chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, liền bị không gian vòng xoáy cuốn đi, nhưng kia thật là thánh linh chi huyệt không thể nghi ngờ, điểm này. Tại hạ có thể vững tin không gian vòng xoáy, mang đạo hữu ở nơi nào nhìn thấy thánh linh chi huyệt. Hỗn nguyên thượng nhân không hề buông lỏng, nhìn chầm chầm hỏi. Bởi vì dựa theo nghe đồn, thiên hương ngọc lộ liền sinh tại thánh linh chi huyệt, tìm được thánh linh chi huyệt là tìm tới thiên hương ngọc lộ trọng yếu nhất khâu. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi một chỗ thánh linh chi huyệt đều sẽ sinh ra thiên hương ngọc lộ. Mang trưởng quỹ trên mặt lộ ra cười khổ chi ý, nói, không dối gạt thượng nhân, tại hạ xác thực không biết kia là nơi nào. Năm đó, tại hạ và mấy vị cùng chung trí hướng đạo hiếu. Tiến về tây mạc biển cả chỗ sâu không linh đảo vạn kiếm cốc tầm bảo, kết quả không cẩn thận. Tại vạn kiếm cốc bên ngoài vây tao ngộ không gian phong bạo, bị cuốn vào, không biết bị không gian phong bạo truyền ra bao xa, nửa đường xa xa nhìn thấy qua thánh linh chi huyệt một chút. Sau đó lại bị không gian vòng xoáy quyển đi Không Linh Đảo Vạn Kiếm Cốc. Đây không phải là cấm địa a? Hỗn Nguyên thượng nhân lấy làm kinh hãi, Tiêu Phàm trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, có quan hệ Nam Châu đại lục mấy chỗ cấm địa, hắn đã từng tìm đọc qua tương quan cổ tịch, trong đó xác thực liền có tây mạc biển cả chỗ sâu Không Linh Đảo Vạn Kiếm Cốc danh tự. Nghe đồn rằng, Không Linh Đảo là toàn bộ tây mạc biển cả linh nhãn chỗ, toàn bộ ở trên đảo linh khí cực kỳ nồng đậm, có người đã từng mạo hiểm tại Không Linh Đảo bên ngoài đào móc qua vậy mà đào ra đại lượng trung giai thượng phẩm linh thạch, trong đó thậm chí còn xen lẫn không ít cao giai linh thạch. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tại hòn đảo bên ngoài. Nếu như có thể đào tiến vào khu vực trung tâm, có thể nghĩ, thu hoạch đem càng thêm kinh người. Chỉ tiếc, không linh đảo nhưng lại hung hiểm dị thường, ở trên đảo bốn mùa đều có theo điểm không ngừng không gian phong bạo sinh ra, mạo hiểm lên đảo người, có lẽ một khắc trước còn bình yên vô sự, sau một khắc liền bị không gian phong bạo cuốn đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bị không gian phong bạo quyển sau khi đi, đa số đều là hài cốt không còn, chỉ có cực tiểu số vận khí cực giai người mới có thể tránh thoát một kiếp, miễn cưỡng còn sống sót, hơn phân nửa cũng sẽ bản thân bị trọng thương, thậm chí rơi xuống mấy cảnh giới. Tiêu phàm người mang càn khôn đỉnh dạng này không gian trọng bảo, còn đối không gian chi lực rất có nghiên cứu, tại tao ngộ không gian phong bạo thời điểm, đều là giữ nhiều lành ít, thủ thương không nhẹ, những người khác liền lại càng không cần phải nói. Mà Không Linh đảo vạn kiếm cốc thì là toàn bộ không linh đảo hung hiểm nhất chỗ. Nơi đó được xưng là vạn kiếm cốc, cũng không phải là thật sự có 10.000 chuôi lợi kiếm, mà là trải rộng vô số mảnh tiểu nhân vết nứt không gian. Những này vết nứt không gian thậm chí so không gian thật lớn vòng xoáy thậm chí không gian phong bạo còn còn đáng sợ hơn, bởi vì vì chúng nó ở khắp mọi nơi, bỗng nhiên hiển hiện thời điểm lại không có dấu hiệu nào, tu sĩ tầm thường một khi đụng phải cái này vết nứt không gian, lập tức liền sẽ bị hết thảy vì hai, đầu một nơi thân một nẻo, dù coi như là trong nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cấp cao, đối mặt dạng này suốt quỷ nhập thần vết nứt không gian, cũng không có bao nhiêu giấy ruộng chỗ trống, muốn mạng sống, chủ yếu còn phải xem vận khí. Nói đến, không linh đảo vạn kiếm cốc là mấy lớn cấm địa bên trong, hung hiểm nhất chỗ, từ khi trở thành cấm địa về sau, liền rốt cuộc chưa từng có người tiến vào hơn 10.000 kiếm cốc khu vực trung tâm, liền ngay cả không linh đảo, cũng không có người có can đảm đợi lâu, lúc nào cũng có thể đụng tới bất ngờ tới không gian phong bạo. Mang đạo hiểu, năm đó các ngươi đến cùng là vì cái gì, thế mà muốn sông vạn kiếm cốc. Lá gan coi là thật không tiểu, hỗn nguyên thượng nhân hỏi, thần sắc trên mặt có chút kinh ngạc, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, hắn kỳ thật không tin được mang trưởng quỹ ngôn ngữ. Mặc kệ là cái gì trọng bảo, cũng không đáng được ngươi bốc lên lớn như vậy phong hiểm A. Đây chính là cực mệnh, mang trưởng quỹ lắc đầu, nói, lúc ấy cũng là quá hướng động, kém chút ném mạng ra, bây giờ nghĩ lại, coi là thật hổ thẹn làm sao ngươi biết kia là thánh linh chi huyệt thiên diệu tiên tử cắm miệng hỏi vẫn như cũng là như vậy lời ít mà ý nhiều xa xa nhìn một chút ngươi liền có thể vững tin kia là thánh linh chi huyệt dựa vào cái gì đang ngồi đám người ai cũng chưa thấy qua chân chính thánh linh chi huyệt lệch ngươi một chút liền có thể nhìn ra được mang trưởng quỹ tròn trịa trên mặt hiện lên một vòng ngạo nghễ chậm rãi nói bởi vì tại hạ cũng có thánh linh huyết mạch tại nam châu đại lục xác thực tồn tại nhân loại cùng chủng tộc khác con lai, loại người này được xưng là nửa người. Nửa người là một cái mang theo vũ nhục tính chất xưng hô, đa số nửa người đều nhận thuần khiết nhân loại kỳ thị, nhưng thánh linh huyết mạch tuyệt đối là một ngoại lệ. Trời sinh thánh linh coi như tại huyền linh thượng giới, cũng là trí cao vô thượng đại năng, tại toa ma giới dạng này dưới cùng giao diện, trời sinh thánh linh càng là một cùng một truyền kỳ. Thậm chí không ít nhân loại đem trời sinh thánh linh xem như thần linh đến quỷ bái. Tại nhân loại trong lòng, trời sinh thánh linh cùng những chủng tộc khác khác biệt, là cao cao tại thượng. Trời sinh thánh linh cùng nhân loại hậu duệ, tự nhiên cũng liền cao nhân một chờ. Nghe nói có được thánh linh huyết mạch nửa người, về mặt tu luyện tổng là có thể làm ít công to, trở thành tu sĩ cấp cao khả năng so tu sĩ tầm thường phải lớn hơn nhiều. Tựa hồ vì giải trừ hỗn nguyên thượng nhân nghi hoặc, mang trưởng quỹ trên thân lộ ra khí tức biến đổi, một cố cùng bản thân hắn hoàn toàn khác biệt khí tức thấu thể mà ra, nguyên bản nhìn qua mặt béo tròn như phú ra ông, đối với người nào đều không có phương hại mang trưởng quý, bỗng nhiên ở giữa tràn ngập uy áp khí thức dù coi như là hỗn nguyên thượng nhân thiên diệu tiên tử dạng này thành danh đã lâu đại tu sĩ cũng cảm nhận được không tầm thường áp lực tiêu phàm âm thầm gật đầu cỗ khí thức này hắn tại hắc lân thậm chí ly giao thân bên trên đều đã từng cảm thụ qua quả thật là trời sinh thánh linh khí thức hỗn nguyên thượng nhân sắc mặt trở nên hòa hoãn vuốt vuốt sâu dài mỉm cười nói mang đạo hiếu quả nhiên là thánh linh hậu duệ nói như vậy, đạo hữu có thể chuẩn xác nhận ra thánh linh chi huyệt rồi. Mang trưởng quỹ cười ha ha một tiếng, nói, khác không dám nói, điểm này, tại hạ ngược lại là có thể cam đoan hỗn nguyên thượng nhân mỉm cười gật đầu, thân thể về sau có chút khẽ nghiêng, nếu không nói, tự nhiên là tán thành mang trưởng quỹ gia nhập tầm bảo đoàn. Thiên diệu tiên tử cùng tiêu phàm liếc nhau, cũng không lên tiếng nữa. Tiêu phàm lại mỉm cười nói, mang đạo hữu năm đó có thể từ không gian vòng xoáy bên trong thuận lợi thoát thân, coi là thật hảo hảo cao minh, lại không biết có gì tuyệt kỹ. mang trưởng quý cười cười nói, tuyệt kỹ là không có. bất quá đối mẫu có một kiện dị bảo, có thể triệt tiêu bộ phân không gian chi lực. nếu không có cái này dị bảo, đối mẫu sao lại dám tiến về không linh đảo vạn kiếm cốc? lại có thể nào tại không gian vòng xoáy bên trong thoát thân? chỉ sợ sớm đã hài cốt không còn ồ. cái này dị bảo thật đúng là kỳ lạ, thế mà có thể triệt tiêu bộ phân không gian chi lực. tiêu phàm có càn khôn đỉnh hộ thân từ thế giới dưới lòng đất không gian thông đạo thoát thân thời điểm, hay là bản thân bị trọng thương, dùng hơn mấy tháng mới khôi phục lại. Mang trưởng quý cái này dị bảo, có thể để cho hắn tại không gian vòng xoáy bên trong bình yên vô sự, coi là thật vô cùng ghê gớm, có thể xưng nghịch thiên. Mang trưởng quý cười hắc hắc, lại không chịu lại nói. Rất hiển nhiên, hắn không có ý định đem cái này không gian dị bảo chỗ thần kỳ làm nhiều miêu tả. Chí bảo như thế, người biết hay là càng ít càng tốt. Âu Dương Minh Nguyệt chợt nói, "Tiêu phàm các người vô cực môn bảo vật chấn giáo, càn khôn đỉnh chính là nổi danh nhất không gian chi bảo. Nếu như có, càn khôn đỉnh, hộ thân, kia không linh đảo vạn kiếm cốc, người cũng đi ánh mắt mọi người đều rơi vào tiêu phàm trên thân, tựa hồ cũng nghĩ xác nhận một chút, càn khôn đỉnh đến cùng phải hay không ở trên người hắn. Tiêu phàm cười cười, chấn định tự nhiên nói, dù coi như tại hạ có, càn khôn đỉnh cũng không có ý định đi vạn kiếm cốc. Không lý do, đi bốc lên như thế phong hiểm làm cái gì. Mang trưởng quỹ cười ha ha một tiếng, nhẹ gật đầu, nói, chính là, năm đó đối mỗi liền bị người lừa gạt, thiên tân vạn khổ đuổi tới kia không linh đảo bên trên, kết quả cái gì đều không tìm được, còn kém chút ném mạng ra, đồng hành mấy vị đạo hiếu, chết tử thương tổn thương, vậy mà không có một cái là nguyên lành thoát thân, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn như cũng sợ không thôi những người khác chỉ là nghe, ai cũng không có phụ hỏa. Chân tướng sự thật đến cùng phải hay không dạng này, vậy cũng chỉ có mang trưởng quỹ trong lòng mình có ít. Tổ đội tầm bảo, cuối cùng vạch mặt ra tay đánh nhau ví dụ nhưng không phải số ít mang trưởng quỹ cười một tiếng cũng không thèm để ý người khác tin hay là không tin mắt thấy hỗn nguyên thượng nhân tiêu phàm thiên diệu tiên tử đều đối huệ thiên hào mang trưởng quỹ gia nhập không có ý kiến âu dương minh nguyệt lúc này mới hỏi huệ đạo hiếu tình hình như thế nào huệ thiên hào sắc mặt âm trầm nhẹ nhàng lắc đầu nói bẩm đại trưởng lão chân vũ nước bên này xác thực đã không có học huyền tiếp dẫn chỗ mấy chục năm trước đã từng có một cái cực kỳ bí ẩn tiếp dẫn chỗ giấu ở hải ngoại một hòn đảo bên trong cuối cùng cũng bị chân vũ môn đạo hữu nhóm phá hủy từ đó về sau phụ cận địa vực liền lại không có hắc uyên tiếp dẫn chỗ những ngày này ta cùng mang đạo hữu hỏi thăm qua không ít có phần có danh vọng động vật biển thợ săn tất cả mọi người nói trong mấy chục năm đều chưa từng nhìn thấy hắc uyên cửa vào âu dương minh nguyệt đại mi có chút nhào lên hiển nhưng tin tức này có chút nằm ngoài dữ liệu của nàng mang trưởng quỹ nói đại trưởng lão cho tới nay Hắc Uyên cửa vào chủ yếu là xuất hiện ở huyền âm giáo bên kia trên mặt biển, nếu như muốn đi vào Hắc Uyên, chỉ sợ còn phải hướng huyền âm giáo địa bàn chạy lên một chuyến Âu Dương Minh Nguyệt có chút không vui nói. Đã như vậy, vì cái gì không sớm chút truyền tống tin tức tới, chúng ta trực tiếp chạy tới huyền âm nước chính là chân vũ nước. Huyền âm nước, tự nhiên không phải hai quốc gia này nguyên danh, chỉ là chân vũ môn cùng huyền âm bắc cực cung tên tuổi thực tế quá vang dội. Tại tu chân giới, cơ bản đều dùng chân vũ, huyền âm chi danh đến xưng hô hai quốc gia này. Tỷ như Tề Quốc, cũng không ít tu sĩ xưng là hạo thiên nước, thà nước tự nhiên liền được xưng là thái thượng nước. Huệ Thiên Hào trần chờ một chút, nói, đại trưởng lão, chúng ta nghe nói gần đây ở đây có một cái bí mật giao dịch hội muốn tổ chức, giao dịch hội bên trên có khả năng sẽ xuất hiện một chút hy hữu chi vật, vì vậy chuyên cung kính bồi tiếp đại trưởng lão đại giá. Mời đại trưởng lão định đoạt, phải trang tham gia giao dịch này sẽ lại đi. Nói thì nói như thế, lại cho dù ai đều nghe được, Huệ Thiên Hào rất muốn tham gia giao dịch này hội, mang trưởng quý ở một bên nói, đại trưởng lão, các vị đạo hiếu. Trước mắt có quan hệ Bắc Minh Biển cả chỗ sâu cấm địa dị thường nghe đồn, đã tại cực Bắc chi địa truyền dương mở, không ít động vật biển thợ săn ra hải chi về sau, cũng tại biển cả chỗ sâu đụng phải không ít dị thường tình hình. Cái gì dị thường tình hình? Âu Dương Minh Nguyệt lập tức hỏi, trên mặt lộ suốt quan chú thần sắc. Chính là các loại trước kia rất ít xuất hiện cường đại động vật biển, bỗng nhiên đại lượng hiện ra tới. Trong đó không ít là đáy biển mấy vạn trượng chỗ sâu quái thú. Thậm chí là Bắc Minh biển cả nơi cực sâu yêu thú, ngày bình thường mấy chục trên trăm năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một đầu, bây giờ lại thành quần kết đội xuất hiện, đã có không ít động vật biển thợ săn tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới gặp động vật biển độc thủ tiêu phàm bọn người không khỏi đối mặt một chút. Loại tình hình này, cùng Man Hoang chi địa cùng Lệ thú sơn mạch xuất hiện tình hình có chút tương tự, xem ra giao diện đại chiến khởi động lại, thật đã không còn là nghe đồn mà là thật sự bày ở trước mặt mọi người uy hiếp tại đại chiến như vậy bên trong dù coi như là hậu kỳ đại tu sĩ cũng tùy thời đều có nguy hiểm có thể chết đi tỷ như tam thủ ma lang liền chết tại tiêu phàm trong tay đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu thậm chí ngay cả bắt đầu cũng còn không gọi được tìm kiếm thiên hương ngọc lộ liền càng là lửa xém lông mày vừa nghĩ đến đây tiêu phàm ngược lại thoảng qua nhẹ nhàng thở ra vì đại cục suy nghĩ chỉ ít khi tìm thấy thiên hương ngọc lộ trước đó Huệ Thiên Hào bọn người không sẽ trở mặt vô tình. Bất quá, cũng không ít kỳ cầm dị thú bị yêu thú thợ săn giết chết, không ít tu sĩ nghe hỏi nhau nhau chạy tới. Ở chỗ này tùy thành nhỏ chờ lấy thu mua những tài liệu chân quý này. Nếu như đại chiến thật khởi động lại, như vậy linh thạch lại nhiều đều là uổng công, hay là sớm làm đổi thành mình cần vật liệu tương đối ổn thỏa. Vì thế, đa số tu sĩ sẽ còn đem mình chân tàng nhiều năm không dùng được tốt bảo vật đều lấy ra trao đổi mang trưởng quỹ giải thích. Đại chiến giáng lâm về sau, cần dùng đến đồ vật mới là bảo bối tốt, nếu không lại bảo vật chân quý, cũng chỉ là vướng víu mà thôi, ngược lại rất dễ dàng vì chính mình chiêu chọc họa sát thân. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Huệ Thiên Hào nói, đại trưởng lão, kia hắc huyên chi địa xâm nhập đáy biển mấy vạn trược, dưới mắt thu nhiều mua một chút chân quý động vật biển vật liệu, có lẽ còn là có thể phái được công dụng vô luận Huệ Thiên Hào hay là mang trưởng quỹ, đều là nắm quyền lớn, thành danh nhiều năm đứng đầu một phái, tuyệt không phải vô não người, đã kiên trì tại chỗ này chờ đợi, khẳng định cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ âu dương minh nguyệt hỏi giao dịch hội lúc nào tổ chức ngay tại mấy ngày sau ừm âu dương minh nguyệt khẽ gật đầu một cái không nói thêm lời nào không bao lâu sáu người riêng phần mình về động phủ của mình khách sạn này nhìn qua không lớn kỳ thực lại có được nguyên một phiến linh khí nồng đậm sơn lâm giữa núi rừng mở không ít động phủ cung cấp vào ở tu sĩ cấp cao nghỉ ngơi luyện công sử dụng sau một lát tiêu phàm một thân một mình rời đi khách sạn có quan hệ nơi này hết thảy đều là Huệ Thiên Hào cùng mang trưởng quý thuật lại, Tiêu Phàm hay là quyết định tại giao dịch hội trước khi bắt đầu, mình hiểu rõ hơn chút nữa tình huống. Mà lại, Huệ Thiên Hào cũng không có nói, giao dịch hội bất luận kẻ nào đều có thể tham gia, có lẽ còn có cái gì đặc thù điều kiện đâu. Vạn nhất đến lúc Huệ Thiên Hào bọn hắn đều thuận lợi tham gia, ngược lại đem hắn cùng Thiên Diệu tiên tử phơi tại bên ngoài, coi như khó xử. Tiêu Phàm bản thân đối giao dịch này sẽ cũng tràn ngập kỳ đãi chi ý. Nếu như quả thật như là Huệ Thiên Hào lời nói, giao dịch này sẽ lên xuất hiện hiếm thấy kỳ chân dị bảo khả năng cực lớn, nhưng không thể bỏ qua. Tiêu phàm ở trong thành đi khắp hang cùng ngõ hẻm thời điểm, thiên diệu tiên tử tại động phủ của mình bên trong cũng không có nhàn rỗi, áo đen váy đen thân ảnh, thanh thú động lòng người đứng tại một chương tinh xảo bàn ngọc trước đó, trong tay chất đống một chồng vàng óng ánh lá trúc, linh khí mờ mịt, chính là 10.000 năm phần ngọc núi lá trúc, chế tác các loại phù lục tốt nhất vật liệu khi tiêu phàm đem cái này rất nhiều ngày phù lá giao cho nàng thời điểm, dù là thiên diệu tiên tử kiến thức rộng rãi, cũng thoảng qua phạm dưới chố mắt. Ngọc núi thẻ tre, ngọc núi lá trúc tại tu chân giới đều không phải rất hiếm thấy, nhưng 10.000 năm phần ngọc núi trúc thiên phù lá nhưng cũng không phải nói có là có, giá cả cực quý, mà lại số lượng thưa thớt, bình thường chỉ có chế phù đại sư mới có thể dùng thiên phù lá vẽ trên nhất cùng chân quý nhất phù lục. Nhưng chiếu tiêu phàm cái này tư thế, chẳng khác gì là để nàng dùng thiên phù lá đến luyện tập phần này hào phóng, thực tế không thể coi thường. Cứ việc từ khi Xuân Phong nhất độ về sau, thiên diệu tiên tử liền khôi phục trước kia kia lãnh đạm bộ dáng, tiêu phàm cũng rất tôn trọng cách làm của nàng, chưa từng dây dưa, bất qua thiên diệu tiên tử nhưng cũng từ tiêu phàm trong mắt nhìn ra được. Tiêu phàm chưa hề quên qua một đêm kia lưu luyến, cũng tuyệt không tiếp tục coi nàng là làm bằng hữu bình thường đối đãi. Loại ánh mắt kia, thỉnh thoảng để thiên diệu tiên tử có chút tâm phiền ý loạn. Có lẽ, tiêu phàm nếu quả thật đùa nghịch một chút vô lại lời nói, thiên diệu tiên tử lần nữa dựng lên đề phòng, liền sẽ lập tức sụp đổ. Chố mắt sau một lát, thiên diệu tiên tử mới nhẹ nhàng lắc đầu, đem những này tâm viên ý mã đều thu vào, nhấc lên thanh quang tê phù bút, dính vào một điểm ngàn linh huyết, bắt đầu hết sức chăm chú luyện chế phù lục. Cái này thiên diệu thần phù, tiêu phàm không giữ lại chút nào chia sẻ cho nàng, bây giờ con đường phía trước khó lường, tự nhiên phải đem hết toàn lực làm nhiều chút chuẩn bị. Mấy ngày sau, ven biển thành nhỏ cánh bắc băng nguyên phía trên, Từng đạo độn quang vạch phá chân trời, hướng tuyết trắng một mảnh băng nguyên chỗ sâu kích bắn đi. Đa số độn quang tốc độ cực nhanh, rất rõ ràng điều khiển bọn chúng người có ít nhất nguyên anh kỳ trở lên tu vi. Giao dịch đại hội đúng hạn tổ chức, băng nguyên trên không, Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử sóng vai mà đi, đem tốc độ bay khống chế tại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tiêu chuẩn. Sự thật chứng minh, Tiêu Phàm bao dài một cái tâm nhãn rất cần thiết, tham gia giao dịch này sẽ quả nhiên cần đặc biệt thư mời tuyệt không phải bất luận cái gì nguyên anh tu sĩ đều có tư cách tiến vào giao dịch hội trận. Tỷ như một cái trong đó điều kiện là, người phải xuất ra đồng dạng bảo vật đến, đủ để đả động giao dịch hội chủ sự phương, đồng thời, người còn muốn bỏ được đem món bảo vật này lấy ra giao dịch. Cái này tự nhiên khó không được tiêu phàm, trên người hắn tốt bảo vật thực tế không ít. Âu Dương Minh Nguyệt, Hỗn Nguyên Thượng Nhân, Huệ Thiên Hào cùng mang trưởng quỹ vẫn chưa cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động, mà là mạnh ai nấy làm thậm chí bọn họ có phải hay không còn dùng nguyên lai diện mạo tham gia giao dịch hội đều không được biết bất quá tiêu phàm tại giao dịch hội chủ sự phương cầm tới hai mảnh xung làm thư mời ngọc bài lúc chủ sự phương liền minh bạch nói cho hắn cái này hai mặt ngọc bài bản thân liền có che đậy khí tức huyễn hóa dung mạo công hiệu chỉ cần rót vào chân nguyên kích phát là đủ chủ sự phương ngược lại là có hảo ý sự tính tại giao dịch này sẽ lên sẽ xuất hiện đếm không hết kỳ chân dị bảo trong đó không thiếu có thể so sánh một ít bên trong môn phái nhỏ bảo vật chấn giáo bảo vật bởi vì cái gọi là mang ngọc có tội giao dịch người hay là riêng phần mình ẩn tàng mình chân thực diện mạo cho thỏa đáng nếu không rất dễ dàng chiêu chọc phiền toái không cần thiết tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử liền kích phát ngọc bài đem diện mạo như trước che lấp hắn cũng không phải là cái thích trương dương làm náo động người thiên diệu tiên tử cũng không phải liền dưới mắt mà nói phiền phức của bọn hắn thực tế không ít hay là tận lực không nên chiêu chọc mới phiền phức cho thỏa đáng. Bờ biển thành trì quy mô không lớn, cứ việc có thể khống chế tốc độ bay, sau một lát, hai người vẫn là đi tới ở vào băng nguyên chỗ sâu giao dịch đại sảnh, một cái có thể xưng hùng vĩ băng tuyết điện đường, tại mênh mông vô bờ màu trắng băng nguyên bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao cao đứng vững. Trên điện phủ không, chấp động lên thập phần cường đại cấm chế ba động, thỉnh thoảng có võ trang đầy đủ, nghiêm chỉnh huấn luyện đội tuần tra vừa đi vừa về tuần tra. Thành thị là điểm nhỏ, nhưng khống chế tòa thành thị này thế lực cũng không nhỏ, nghe nói cùng chân vũ môn có 10 điểm trực tiếp liên quan. Chân vũ môn đã tại Bắc Minh bờ biển đặt chân, động vật biển vật liệu giao dịch dạng này có thể nhất kiếm tiền sinh ý tuyệt không có khả năng mặc kệ, để nước phù sa đều chảy tới ruộng người ngoài. Lo ngại chân vũ môn hiển hách uy danh, người bình thường cũng không dám ở nơi này nháo sự. Băng tuyết đại điện trên không đề phòng xâm nghiêm, gác cổng lại cũng không nghiêm mật, cổng mặc dù thiết thủ vệ, cũng chỉ là đẹp mắt mà thôi, đối bất luận cái gì tiến vào giao dịch đại điện người đều cũng không ngăn trở. Tiêu phàm rõ ràng tại đại điện trong cấm chế cảm ứng được không gian chi lực, cùng trên người hắn đeo ngọc bài hô ứng lẫn nhau. Nhìn tới đây chính là tự động phân biệt hệ thống, có lệnh bài người có thể tiến thẳng một mạch, thông suốt, không có lệnh bài cũng không cần đến thủ vệ tiến lên chặn đường, cấm chế chi lực sẽ tự động đem nó cản ở ngoài cửa. Muốn lừa dối quá quan, không có cửa đâu, không gian cấm chế này chi lực thập phần cường đại, dù coi như là nguyên anh tu sĩ, cũng vô pháp cứng rắn xông vào. Băng tuyết trong đại điện, tất nhiên là có khác thuận theo thiên địa, ấm áp như xuân. Đỉnh điểm tiểu thuyết, mặc dù là cực bắc vắng vẻ chi địa một cái không chút nào thu hút bờ biển thành nhỏ, trong lúc vội vã tổ chức giao dịch hội, nhưng cũng an bài phải 10 điểm chu toàn, nghênh đón mang đến đều đều là mỹ nữ tuấn nam, mà lại đều có chút cơ kỳ trở lên tu vi, trả lời ở giữa, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, rõ ràng nhận qua cực kỳ tốt đẹp huấn luyện. Giao dịch hội trận bố trí, cơ bản đều cơ bản giống nhau. Chỉ bất quá nơi này càng thêm chú trọng bảo hộ khách nhân, mỗi một cái ghế lô đều có phi thường nghiêm mật che đậy cấm chế, dù coi như là hậu kỳ đại tu sĩ thần niệm, cũng rất khó xuyên thấu những cấm chế này đi điều tra người khác bí mật. Tương đối mà nói, chỗ như vậy, nó trật tự tự nhiên kém xa đô lương thành như thế siêu cấp thành phố lớn. Các lộ tu sĩ vàng thao lẫn lộn, ngư lòng hỗn tạp, nguy hiểm hệ số muốn cao hơn nhiều. Giao dịch hội đem giữ bí mật biện pháp làm cho rất nghiêm mật, chính là chuyện đương nhiên. Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên tử tại cùng một cái ghế lô bên trong, bao xương số hiệu là 346. Thô thô số một chút, trước tới tham gia đấu giá hội Nguyên Anh tu sĩ, cũng vượt qua 500 vị. Cái số này để Tiêu Phàm phi thường giật mình, Tứ Hải Cư giao dịch hội, tham dự hội nghị Nguyên Anh tu sĩ thậm chí vượt qua ngàn vị, lại cũng không khiến Tiêu Phàm cỡ nào kinh ngạc. Dù sao nơi đó là đô lương thành, Nam Châu đại lục lớn nhất thành trì, đã từng chính đạo thứ nhất tông sơn môn sở tại địa mà Nam Châu đại lục Đông Bắc Bộ lại là toàn bộ đại lục tu chân văn minh phát đạt nhất khu vực, nguyên anh tu sĩ nhiều, có thể lý giải. Cái này cực bắc chi địa vắng vẻ thành nhỏ, nâng làm một lần lâm thời tính chất giao dịch hội, tham dự nguyên anh tu sĩ thế mà cũng vượt qua 500 vị, thật là kinh người cực kỳ. Xem ra tại giao diện đại chiến sắp khởi động lại cự đại uy hiếp phía dưới, tất cả mọi người ngồi không yên. Thiên diệu tiên tử yên lặng ngồi tại tiêu phàm đối diện. Sau một lát, bỗng nhiên đối tiêu phàm nói, bọn hắn đều đến. Âu Dương Minh Nguyệt tại 120 hào, hỗn nguyên thượng nhân tại 270 số 3. Huệ Thiên Hào tại 152 hào, mang thành long tại hắn sát phách, 153 hào mang thành long chính là mang trưởng quỹ. Tiêu phàm song Mi trong chớp nhoáng dương lên, rất ngạc nhiên hỏi, làm sao ngươi biết? Thiên diệu tiên tử lạnh nhạt nói, ta có thể cảm ứng được khí thức của bọn hắn tiêu phàm càng thêm kinh ngạc. Hắn tự nhận thần niệm chi lực cực mạnh, chưa hẳn ngay tại thiên diệu tiên tử phía dưới, lại là không chút nào cảm giác thiên diệu tiên tử lại từ tốn nói, cái này cùng thần niệm mạnh yếu không quan hệ, là chúng ta thiên diệu cung độc môn truyền thừa. Không phải, kia trong hai ba mươi năm, có thể nào tránh thoát huệ thiên hào đám người truy sát. Tiêu phàm không khỏi hoảng nhiên, khó trách lúc trước Âu Dương Minh Nguyệt kiên trì muốn thiên diệu tiên tử cũng tham gia bọn hắn tầm bảo đoàn. Nói thiên diệu cung có rất nhiều thủ đoạn là độc môn tuyệt kỹ, nhất định có thể phát huy được tác dụng. Hiện tại xem ra, Âu Dương Minh Nguyệt thật đúng là thiên diệu cung thậm chí thiên diệu tiên tử chi kỷ. Thiên diệu tiên tử nói, không chỉ chúng ta thiên diệu cung, cái khác không ít lưu phái cũng có cùng loại tuyệt kỹ, cho nên có chút tự cho là ẩn nấp chi kỹ cao minh người, thường thường làm sao bị người để mắt tới cũng không biết, sắp chết đến nơi đều là không hiểu thấu tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu. Cũng may hắn hiện tại cũng cũng không sợ bị người để mắt tới, thật cũng không tất yếu cẩn thận quá mức. Rất nhanh, giao dịch đại sảnh bốn phía bao xương an vị phải tràn đầy. Một tên trên đầu mọc sừng, mặt mũi tràn đầy lân phiến nam tử cao lớn tại tốt mấy người chen trúc dưới, chậm rãi đi đến giao dịch chính giữa đại sảnh đài chủ tịch. Nguyên vốn có chút ồn ào giao dịch đại sảnh, bỗng nhiên an yên tĩnh. Nhìn qua tên này nam tử cao lớn, tiêu phàm hai mắt có chút híp mắt một chút, thật mạnh linh áp, không hề nghi ngờ, tên này nhìn qua cùng thuần khiết nhân loại có rõ ràng khác biệt lân phiến nam tử, có nguyên anh hậu kỳ cường đại tu vi. Đồng thời còn xa không chỉ đây, tiêu phàm có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể người nó cực kỳ cường hoành, có lẽ không tại hắn cự linh tộc thiên phú thần thông phía dưới. Xem ra người này một nửa khác huyết thống, hẳn là đến từ 10 điểm cường hãn động vật biển, mà lại truyền thừa thời gian còn không phải phi thường xa xưa. Có lẽ chỉ là ba bốn đời chuyện lúc trước, thậm chí có khả năng chính là đời thứ hai nửa người. Rất rõ ràng, không ít cùng sẽ nguyên anh tu sĩ đều biết tên này nửa người nam tử, nhao nhao lên tiếng cùng hắn chào hỏi. Người này nhưng thủy trung sụ mặt, rất ít trả lời, chỉ là chậm rãi đi đến đài chủ tịch, mới hai tay ôm quyền làm cái tứ phương vái chào, xem như đáp lễ. Đợi cho giao dịch trong đại sảnh tiếng ồn ào triệt để an yên tĩnh, người này mới lần nữa vừa chắp tay, làm cực kỳ đơn giản tự giới thiệu. Lão Phu Rộng Long, nhận ủy thác chủ chỉ lần này giao dịch hội. Giao dịch hội quy củ, chắc hẳn tất cả mọi người đã biết, Lão Phu không mệt thuật. Chỉ phải giữ lời quy tắc, liền không có việc gì tiêu phàm khóe miệng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Vị này nửa người đại tu sĩ lời dạo đầu, cũng làm thật ương ngạnh phải có thể rõ ràng là người làm ăn, lại không khách khí chút nào uy hiếp tất cả đến tham dự mấy trăm tên nguyên anh tu sĩ. Làm như vậy sinh ý, cũng coi là nhất tuyệt, nhưng nhắc tới cũng kỳ, mọi người tựa hồ hết lần này tới lần khác liền dính chiêu này, thế mà không có bất kỳ người nào biểu thị bất mãn. Ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt, hỗn nguyên thượng nhân dạng này một cùng một đại tu sĩ, đều không rên một tiếng. Có lẽ là ai cũng không nguyện ý phức tạp, nửa người đại tu sĩ rộng long lập tức tuyên bố giao dịch hội bắt đầu. Bình thường đến nói, mà kệ nơi nào giao dịch hội, quy tắc đều là không sai biệt lắm. Lần này cũng là trước từ phe tổ chức xuất ra các loại vật phẩm đến tiến hành giao dịch. Nhưng lần này chỗ khác biệt ở chỗ, đại bộ phận phân giao dịch vật phẩm đều không có khai thác bán đấu giá hình thức xuất thủ, mà là tiến hành dễ vật giao dịch. Huệ Thiên Hào nói được rõ ràng, giao dịch này sẽ là vì ứng đối khả năng khởi động lại giao diện đại chiến mà tổ chức. Một người có được quá nhiều linh thạch, tại giao diện đại chiến lúc căn bản chính là vật vô dụng chỉ có khổng lồ tu sĩ quân đội mới cần đại lượng linh thạch tài nguyên. Phải nói, Huệ Thiên Hào cùng mang trưởng quỹ kiên chỉ phải chờ đợi tham gia giao dịch này sẽ là rất có đạo lý. Giao dịch hội ngay từ đầu, chủ sự thuận tiện xuất thủ bất phàm, xuất ra không ít đồ tốt, dù coi như tới tham gia giao dịch hội đều là kiến thức rộng rãi nguyên anh tu sĩ, cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt, kiềm chế không ngừng, nhao nhao gia nhập chiến đoàn, chàng cảnh lập tức nóng này. Dạng này cỡ lớn giao dịch hội, Thường thường từ đầu đến cuối muốn vài ngày mới có thể kết thúc. Thiên Diệu Tiên Tử cùng Tiêu Phàm cũng trước sau xuất thủ, trao đổi đến mấy thứ thứ cần thiết. Tự nhiên trải qua một phen tranh đoạt kịch liệt, nhưng cả cái giao dịch sẽ đều nóng nảy dị thường, hai người hành vi tính được 10 điểm bình thường, không hiển sơn không lộ thủy, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Thẳng đến tiến vào tự do trao đổi khâu, dựa theo tính toán, giao dịch hội hẳn là không bao lâu liền sẽ kết thúc. Lúc này, đoàn người còn lưu tại hội trường nguyên nhân là đang chờ đợi dù nhưng đã đãi đến không ít đồ tốt, nhưng đã giao dịch hội không có kết thúc, vậy liền lại chờ đợi xem, có lẽ lại có cái gì không tưởng được đồ tốt xuất hiện đâu. Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy, bao quát tiêu phàm. Một tên đồng dạng trên đầu sừng dài, trên mặt cùng trên tay đều che kín lân phiến nam tử trung niên đi đến giao dịch đài. Tiêu phàm đã không thế nào kinh dị, bởi vì hắn phát hiện, tham dự hội nghị tu sĩ bên trong, có không ít dạng này nửa người, mà lại đa số là động vật biển thợ săn. Những này có động vật biển huyết mạch nửa người, lấy tàn sát động vật biển làm vì nghề nghiệp của mình. Bất quá cái này cũng không có gì kỳ quái, một ít nhân loại tu sĩ, còn không phải lấy tàn giết nhân loại làm vì nghề nghiệp của mình. Tiêu Phàm nâng chung trà lên, từ từ uống, từ khí tức bên trên nhìn, tên này nửa người chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Dạng này tu vi động vật biển thợ săn, bình thường đều rất khó săn giết được đặc biệt cao giai động vật biển, cho nên cũng không phải rất có người để ý vị này nửa người thợ săn. Đây cũng là hắn được an bài tại giao dịch hội nhanh muốn lúc kết thúc mới lên đài nguyên nhân. Người này bước nhanh đi đến giao dịch đài, thần sắc trên mặt lại có chút tự tin, tựa hồ cảm thấy mình muốn giao dịch vật như vậy, nhất định có thể đả động người khác. Tên này nửa người thợ săn hai tay ôm quyền làm cái tứ phương vái chào, lập tức lắc một cái ống tay áo, từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra bốn cái hộp ngọc. A, à, hộp ngọc chưa mở ra, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngồi thẳng người, đặt chén trà xuống, trên mặt lộ ra 10 điểm vẻ giật mình thật cường liệt duệ kim khí tức, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, mấy cái này hộp ngọc ngăn cách khí tức công hiệu rất kém cỏi, bốn cố cực kỳ mãnh liệt duệ kim khí tức từ trong hộp ngọc trực thấu mà ra. Đồng thời, đây không phải bình thường duệ kim chi tinh, trong đó còn kèm theo mạnh trong biển rộng yêu thú bản mệnh khí tức. Không ít trong giạp, nhào nhào vang lên kinh a thanh âm, hiển nhiên không chỉ một người phát giác được dị dạng. Nửa người thợ săn không chậm không nhanh mở ra nó bên trong một cái hộp ngọc, lập tức kim quang chói mắt, lóa mắt sinh huy, một tiếng hùng hồn tiếng long ngâm phóng lên tận trời, chấn động đến đang ngồi trong lòng mỗi người đều từng đợt kinh hãi không thôi. Theo cái này âm thanh làm lòng người thần bất an tiếng long ngâm, một mảnh to bằng trậu rửa mặt lân phiến chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung, không ngừng chìm nổi, lân phiến kim quang nóng lánh, bắt mắt dị thường. Không có khả năng, lập tức có người kinh hô lên, kim giao vương bản mệnh vảy rồng, cái này sao có thể. Trong lúc nhất thời, không ít trong bao xương truyền ra tiếng than thở, nghị luận ẩm ý. Tiêu phàm hai mắt bắt đầu híp mắt, gắt gao tiếp cận kia phiến kim sắc vảy rồng, thả ra lửa nóng quang mang. Thậm chí ngay cả thâm tàng tại chữ vật vòng tay bên trong vảy rồng giáp, đều lên cảm ứng. Không hề nghi ngờ, đây là trong biển giao long lân phiến, mà lại là thuần túy canh kim thuộc tính giao long. Loại này thuần túy canh kim thuộc tính giao long, ở trong biển cực kỳ hiếm thấy. Lại càng không cần phải nói, tiêu phàm đã cảm ứng được, đây là trưởng thành kim giao bản mệnh vảy rồng. Tại thiên nhai biển thời điểm, một đầu còn vị thành niên ly dao, chỉ tương đương với hóa hình trung kỳ cảnh giới, liền đã có thể đối đầu hắn cùng thiên diệu tiên tử liên thủ không rơi vào thế hạ phong, nếu không phải thiên diệu tiên tử không tiếc tổn thương thần hồn chi lực, mượn nhờ cửu âm bạch cốt điểm cái này phỏng chế thông huyền linh bảo, đến cùng ai thắng ai thua, thật đúng là rất khó nói. Tiêu phàm từ cái này kim dao vảy rồng bên trong cảm ứng được khí thức, xa xa so ly dao càng thêm cường đại, thậm chí so hóa hình hậu kỳ yêu thú khí thức đều cường đại hơn nhiều nếu quả thật như người khác nói tới, đây là kim giao vương, như vậy có thể là một đầu đã đặt chân ngộ linh kỳ cảnh giới trưởng thành kim giao. Cùng lưu tại giới này thánh linh hậu duệ đồng dạng, trưởng thành kim giao có ngộ linh kỳ khủng bố tu vi, là trên biển lớn hoàn toàn xứng đáng vương giả. Chỉ bất quá, xuất ra mảnh này kim giao vương bản mệnh vẩy dùng nửa người thợ săn, tự thân tu vi quá thấp, bất quá là nguyên anh sơ kỳ mà thôi, lại không khỏi làm người hoài nghi, này bản mệnh vẩy rồng độ tin cậy. Lấy tu vi của hắn, tại trường thành kim giao vương trước mặt, ngay cả nửa phân chạy chối chết cơ hội cũng sẽ không có, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Audio điện tử võ tấn bền Cá ba, người cái này rốt cuộc là thứ gì? Nhao nhao hỗn loạn tiếng nghị luận bên trong, có một cái thô hào thanh âm phá lệ hùng tráng, lớn tiếng hỏi. Đối vị này nguyên anh sơ kỳ tu vi nửa người thợ săn, lại là không có chút nào khách khí. Được xưng là cá ba nửa người thợ săn cũng không tức giận, chỉ cười lạnh một tiếng, Lười biếng nói, cái này rốt cuộc là thứ gì, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra à? Nhưng đừng nói cho ta, ngươi tiêu lão quái không biết được kim giao vương bản mệnh vảy rồng. Đối vị này tiêu lão quái, cá ba nhưng cũng không khách khí. Hừ, ta đương nhiên biết đây là kim giao vương bản mệnh vảy rồng, ta chính là muốn hỏi ngươi, đây là sống hay là chết? Kia thô hào thanh âm kêu lên, lời này lại là mới mẻ, lân phiến còn phân sống chết. Bất quá mọi người tại chỗ, ai đều hiểu ý tứ của những lời này cái gọi là chết phẩy rồng chính là đã kinh lão hóa từ dao trên thân rồng tự hành chóc ra lân phiến mà sống vảy rồng thì là từ dao trên thân rồng mới mẻ lấy xuống lân phiến tương đối mà nói chết phẩy rồng linh tính tổn thất lợi hại kém xa tít tắp sống vảy rồng như thế hiệu quả rõ rệt phương diện giá tiền tự nhiên cũng là một cái trên trời một cái dưới đất cá ba lạnh lùng nói đương nhiên là sống chết phẩy rồng có thể có dạng này linh khí a hoa lời vừa nói ra trong chàng lập tức vang lên một trận tiếng than thở không ít người chật chật tán thưởng, lần giao dịch này sẽ không uổng công vô số nguyên anh tu sĩ nhìn dặm xa xôi chạy tới, xác thực xuất hiện không ít hiếm thấy kỳ chân dị bảo, trong đó mấy dạng bảo vật giá trị không tại kim giao vương bản mệnh vảy rồng phía dưới, thậm chí còn hơn. Mấu chốt là sống kim giao vương bản mệnh vảy rồng thực tế quá hiếm có, phải lớn bao nhiêu bản sự. Mới có thể từ còn sống trưởng thành kim giao vương trên thân, đem cái này vài miếng bản mệnh vảy rồng lấy xuống. E là cho dù là nhân loại ngộ linh kỳ lão tổ, cũng không có dạng này năng lực, trưởng thành kim giao vương bản thân liền tương đương với nhân loại ngộ linh kỳ tu sĩ tiêu chuẩn, mà lại long tộc nhục thân cường hoành đến cực điểm. Xa tại bình thường động vật biển phía trên, nhân loại tu sĩ càng là không cách nào cùng nó đánh đồng, bình thường đến nói, nếu như là ngang tay đối đầu, nhân loại ngộ linh kỳ tu sĩ có 89 phần 10 không phải trưởng thành kim giao vương đối thủ. Cái này gọi là cá ba nửa người thợ săn, bất quá chỉ là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới lại là làm thế nào chiếm được việc này kim giao vương bản mệnh vảy rồng. Hơn nữa còn có bốn mảnh nhiều, thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng, hậu sinh, người cái này kim giao vương bản mệnh vảy rồng. Sao ngày thường đến, đang lúc mọi người nghị luận ầm ý thời điểm, một cái âm hiểm thanh âm, vang lên, nghe vào trong lòng người, kìm lòng không được hàn ý nảy sinh, cảm thấy tựa hồ cùng người này cách càng xa càng tốt. Nguyên bản nhao nhao hỗn loạn giao dịch đại sảnh, lập tức liền an yên tĩnh cá ba tràn đầy lân phiến bao trùm trên mặt cũng lập tức lộ ra khẩn trương chi ý, hai tay hướng bên trái đằng trước ôm quyền thở dài, cung kính thanh âm, làm phiền hạc tiền bối xin hỏi. Cái này kim giao vương bản mệnh vảy rồng là tại hạ cơ duyên xảo hợp đạt được. Người này bản thân có nguyên anh sơ kỳ tu vi, lại cung cung kính kính xưng hô hạc tiền bối, đủ thấy cha hỏi người tu vi cực cao, cũng hẳn là một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Bất quá cá ba trả lời, lại là hàm hàm hồ hồ, tương đương với không nói gì. Hạc tiền bối âm âm nói, thế nào, có cái gì không tiện nói sao? Cho thấy đối với cá ba qua loa có chút bất mãn. Cá ba trên chán, lập tức liền chảy ra mồ hôi mịn, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Cho thấy đối với hạc tiền bối cực kỳ e ngại, ấp úng. Không biết nên trả lời như thế nào, hắn lấy chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi, thế mà thu hoạch được bốn cái sống kim giao vương bản mệnh vảy rồng, trong đó tự nhiên ẩn chứa thiên đại cơ mật, lại gợi ý một câu cơ duyên xảo hợp có thể che giấu được chỉ bất qua bí mật này lại vạn không thể cùng người nhấc lên ngay tại cá ba khẩn trương đến mồ hôi đầm đìa thời điểm rộng long tằng hắng một cái từ tốn nói hạc đạo hiếu chỉ cần này bản mệnh vảy rồng là thật đạo hiếu dùng được là được chuyện khác hỏi tới làm gì chính là chúng ta là tới tham gia giao dịch hội không phải đến điều tra bí mật khác một cái ghế lô bên trong cũng vang lên bất mãn thanh âm hạc tiền bối lập tức âm âm hỏi ngược lại kính đạo hiếu cái này là ý gì hẳn là đối hạc nào đó có cái gì thành kiến. Bên kia toa kính đạo hữu tựa hồ cũng không phải đèn đã cạn dầu, hư lạnh một tiếng, nói, hạc đạo hữu nói quá lời, kính nào đó sao dám. Ta bất quá là cảm thấy cái này kim giao vương bản mệnh vảy rồng không sai, nghĩ muốn hỏi một chút giá tiền thôi. Làm sao, cái này không làm hư quy củ. Cùng lúc đó, kính đạo hữu chỗ trong bao xương lộ ra một cỗ cường đại linh áp, rõ ràng, cho thấy này nhân nguyên hậu kỳ kỳ đại tu sĩ thân phận. Khó trách không mua hạc đạo hữu sổ sách, Tu vi đến mức này, ai không phải uy chấn một phương, sưng tôn sưng tổ đại nhân vật, lúc nào muốn nhìn sắc mặt của người khác. Có thể, kính đạo hữu cứ hỏi âm hiểm hạc đạo hữu lại ngoài dự liệu cười khẽ một tiếng, tựa hồ cũng không có như gì sinh khí. Cá đạo hữu, người cái này bốn mảnh bản mệnh vảy rồng, dự định muốn đổi bảo bối gì. Kính đạo hữu lập tức chuyển hướng cá ba, cao giọng hỏi. Cá ba bận biểu tức hướng bên này không người làm lễ, kính cần nói, cực khổ kính tiền bối xin hỏi, tại hạ cái này bốn mảnh bản mệnh vẩy rồng muốn đổi một kiện pháp bảo cực phẩm cái gì ngươi nói đùa thật sự là nói đùa cá ba lời còn chưa dứt hội trường lập tức vang lên liên tiếp tiếng thán phục kính đạo hữu cũng cười ha ha cười lớn nói cá ba ngươi thật đúng là cảm tưởng a à. muốn đổi pháp bảo cực phẩm ha 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 ngay cả tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử đều liếc nhau lộ ra khó có thể tin thần sắc dù coi như tại nam châu đại lục đông bắc bộ tu chân văn minh phát đạt nhất khu vực Pháp bảo cực phẩm cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, đại bộ phận phân nguyên anh tu sĩ, cuối cùng cả đời đều không lấy được một kiện pháp bảo cực phẩm, tỷ như bị thiên diệu tiên tử tại tắc vuông trên biển diệt sát đi thiên tuyệt đạo nhân, chính là một tên cường hãn nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thân gia hào phóng, bản mệnh pháp bảo, cũng chỉ là một kiện phỏng chế pháp bảo cực phẩm. Có thể nói, đa số pháp bảo cực phẩm trên cơ bản đều rơi vào nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trong tay, nếu là uy lực cực mạnh pháp bảo cực phẩm thậm chí ngay cả nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều không có có cơ duyên đạt được, bị những cái kia ẩn cư không ra ngộ linh kỳ lão tổ thu đi. Dù sao so pháp bảo cực phẩm còn muốn cao một cái cấp bậc phỏng chế thông huyền linh bảo, đã thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu dị bảo. Dù coi như ngộ linh kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc có thể luyện chế được đi ra. Tại thế giới dưới mặt đất, thiên minh tử bọn người cuối cùng mấy chục ngàn năm chi công, hao phí vô số tâm huyết, cuối cùng cũng chỉ là luyện ra một kiện bán thành phẩm phỏng chế thông huyền linh bảo. Bởi vậy có thể thấy được, luyện chế ra thành phẩm phỏng chế thông huyền linh bảo độ khó lớn bao nhiêu, ngộ linh kỳ tu sĩ không phải là không có dạng này năng lực, thực tế là hao không nổi cái này năm này tháng nọ thời gian. Cá ba lại cũng không nhận vì mình ý nghĩ đến cỡ nào không hợp thói thường, cung kính thanh âm, các vị đạo hiếu, nghĩ đến cũng đều biết, cái này kim giao vương là biển cả chi vương, trời sinh kim thuộc tính thuần linh thể, kim giao vương bản mệnh vảy rồng, càng là tất cả hải tộc vật liệu bên trong nhất cứng rắn nhất, đủ để chế tạo ra một kiện pháp bảo cực phẩm đến, vô luận là tiến công hay là phòng ngự, uy lực to lớn liền khỏi phải tại hạ mệt mỏi thuật. Tại hạ muốn đổi một kiện pháp bảo cực phẩm, cũng không tính công phu sư tử ngoạm. Huống hồ, tại hạ vẫn chưa hạn định pháp bảo cực phẩm thuộc tính, mặc kệ là tiến công tính hay là phòng ngự tính, thậm chí là phụ trợ tính, chỉ cần là pháp bảo cực phẩm là được rồi. Thẳng nếu thật là 10 điểm dùng được pháp bảo cực phẩm, tại hạ còn nguyện ý lại cho một chút cái khác động vật biển vật liệu làm đền bù nghe lời này nguyên bản nguyên náo giao dịch hội trận lại dần dần an yên tĩnh hiển nhiên mọi người đã tại rất chân thành cân nhắc cá ba ra giá thiên diệu tiên tử lạnh nhạt nói người món kia vảy rồng giáp lực phòng ngự không sai nhưng kiếm trận lực công kích còn hơi có không đủ cái này kim giao vương bản mệnh vảy rồng ngược lại là dùng được chi vật tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu trước mắt đến xem vảy rồng kiếm trận đầy đủ dày đặc nhưng lực sát thương không đủ chính yếu nhất chính là còn chưa đủ sắc bén. Mặc dù ly dao long vảy cũng là hải tộc bên trong khó gặp cứng rắn vật liệu, so sánh với kim dao vương bản mệnh vảy rồng, lại còn kém rất xa. Một cái thiên diệu tiên tử diệt sát đầu kia ly dao còn vị thành niên, thứ hai là thủy thuộc tính linh thể, luận lân phiến cứng rắn sắc bén, cùng kim linh thể trưởng thành kim dao vương không thể so sánh. Mấy lần lấy kiếm trận đối địch, cũng không lại toàn công, cũng là bởi vì vảy rồng kiếm sắc bén không đủ. Tiêu phàm một mực tại cân nhắc, muốn tại vảy rồng trong kiếm trận trộn lẫn vào đại lượng kim nguyên tinh, Kim Nguyên Tinh danh Sương Duệ Kim Chi Tinh, chính là cái này một giới cứng rắn nhất chi vật, lấy Kim Nguyên Tinh luyện chế mà thành bảo vật, cơ hồ là không gì không phá. Chỉ bất quá tham gia rất nhiều lần giao dịch hội, lại một mực chưa từng thu tập được đầy đủ Kim Nguyên Tinh, dưới mắt tiêu phàm chữ vật vòng tay bên trong điểm kia Kim Nguyên Tinh, dùng để chế tạo một thanh đoạn kiếm miễn cứng đủ, lại làm sao có thể phân phối đến 72 chuôi vảy rồng trong kiếm đi. Mà lại Hoàng Đường cẩn thận nghiên cứu qua vảy rồng kiếm trận về sau cũng không tán thành tại trong kiếm trận lại trộn lẫn kim nguyên tinh, đồng thời cho rằng trước kia trộn lẫn đi vào những cái kia thiết mẫu bột mài đều muốn một lần nữa loại trừ rơi. Hoàng đường cho rằng, loại này lấy thiên địa linh thú vật liệu chế tạo khôi giáp pháp bảo, là có linh tính, có thể theo chủ nhân cảnh giới tăng lên mà tăng cường uy lực. Trộn lẫn thiết mẫu bột mài dạng này kim loại vật liệu về sau, cố nhiên có thể gia tăng khôi giáp độ cứng cùng đoạn kiếm sắc bén, lại giảm xuống cả món pháp bảo linh tính, tiêu phàm lấy thần niệm chi lực thúc đẩy kiếm trận, cũng sẽ cảm thấy phá lệ phí sức, kiếm trận uy lực trong vô hình giảm xuống không ít. Đối hoàng đường luyện khí thuật, tiêu phàm từ trước đều rất bội phục, đối với hắn nói lần này đạo lý, rất tán thành. Chỉ bất quá, thế gian này trình độ cứng cáp có thể so kim nguyên tinh linh thú vật liệu, thực tế quá hiếm thấy, so sánh với kim nguyên tinh bản thân hiếm có trình độ, cũng không kém bao nhiêu. Tại Kim Châu thành thời gian 5 năm, tiêu phàm nghĩ hết tất cả biện pháp, ngay cả loại tài liệu này cái bóng đều không thấy. Ngược lại là lại đổi được một khối nhỏ kim nguyên tinh lại không nghĩ tới, tại cái này cực bắc chi địa khi một lần vội vàng khách qua đường, lại ngoài ý muốn đến cực điểm gặp nhất dùng được kim giao vương bản mệnh vảy rồng. Trừ phi tiêu phàm có thể tìm tới trưởng thành ly giao bản mệnh vảy rồng, nếu không cái này kim giao vương bản mệnh vảy rồng đã là tốt nhất vật liệu. Một khi đem cái này vảy rồng luyện hóa đến vảy rồng giáp cùng vảy rồng trong kiếm trận, giáp trụ cùng kiếm trận uy lực đều đem tăng thêm một bước. Trong tương lai tầm bảo hành trình bên trong, thực lực mỗi một phân tăng cường đều cực kỳ trọng yếu cá đạo hữu người cái này trào giá quá không hợp thói thường đỉnh điểm tiểu nói như ngươi lời nói cái này kim giao vẩy rồng luyện chế thỏa đáng tối đa cũng chính là đạt được một kiện pháp bảo cực phẩm nếu như luyện hỏng vậy liền chẳng phải là cái gì ngươi lại muốn đổi một kiện pháp bảo cực phẩm có phải là quá tham lam một chút chốc lát cái kia thâm trầm hạc lão quái lạnh lùng nói ngữ khí lại là khinh thường lại là tức giận nhìn ra được hắn rất muốn cái này vài miếng kim giao vương bản mệnh vảy rồng lại cảm thấy cá ba mở giá cả khó mà tiếp nhận, tự nhiên 10 điểm không vui. Chẳng qua là làm phiền rộng long cùng chủ sự người mặt mũi, không tiện phát tác mà thôi. Nếu như đổi chỗ khác, chỉ sợ sớm đã xuất thủ cứng rắn đoạt. Tự nhiên, nếu là bên ngoài ở giữa, cá ba đánh chết cũng sẽ không đem cái này kim giao vương bản mệnh vẩy rồng lấy ra khoe khoang, kia là thuần túy từ tìm phiền não. Cá ba bồi cười nói, hạt tiền bối nói cực phải. Đối với đại đa số đạo hữu đến nói, đã có pháp bảo cực phẩm, đương nhiên sẽ không lấy ra đổi lấy một chút vật liệu. Bất quá, cái này kim giao vương bản mệnh vẩy rồng đối với có chút đạo hữu mà nói, giá trị khả năng càng tại tầm thường pháp bảo cực phẩm phía trên. Vãn bối cũng chỉ là muốn thử thời vận thôi tìm vận may. Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi không rõ, giao diện lớn trên chiến mã liền muốn trọng khải sao? Ngươi còn có bao nhiêu thời gian đi tìm vận may? Dạng này, lão phu cũng không chiếm các người hậu sinh vãn bối tiện nghi, cái này miệng long ngâm kiếm, ngươi xem trước một chút, cảm thấy thế nào? Theo cái này âm hiểm thanh âm, từng tiếng sáng long ngâm tại giao dịch trong đại sảnh vang lên, trói mắt hàn quang lóe lên, từ trước nhất đầu một cái ghế lô bên trong bắn ra, bỗng nhiên tại cá ba mặt trước hơn một trượng bên ngoài dừng lại, lại là một ngụm thanh lóng lánh giải ba thước kiếm, hàn khí bức người, hiển nhiên cực kỳ sắc bén. Mà lại lưới kiếm phía trên lộ ra từng tia từng sợi sát khí, có thể thấy được là trải qua chiến trận thần binh lợi nhận. Trong hội trường lập tức lại vang lên một trận tiếng than thở. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm từ cái này miệng long ngâm kiếm tán phát linh áp đến xem. Mặc dù chỉ là một kiện phỏng chế pháp bảo cực phẩm, nhưng ở phỏng chế pháp bảo cực phẩm bên trong. Nên tính là uy lực cực mạnh loại kia, đơn thuần công kích huy năng, so sánh với bình thường chính tông pháp bảo cực phẩm, cũng chưa chắc kém bao nhiêu, khả năng càng tại một chút thiên về phụ trợ tính có thể pháp bảo cực phẩm phía trên. Cá ba gắt gao tiếp cận chiếc kia long ngâm kiếm, không chịu được âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Hắn là nửa người thân thể, có một nửa động vật biển huyết mạch, cái này miệng long ngâm kiếm, cùng hắn động vật biển huyết mạch hô ứng lẫn nhau. Sử dụng, khẳng định cực kỳ thuận tay, cứ như vậy, long ngâm kiếm uy lực còn có thể tăng cường 3 phân. Hạc lão quái không hổ là nguyên anh hậu kỳ lão quái vật, ánh mắt là cực chuẩn. Thế nào, cá đạo hiếu, cái này miệng long ngâm kiếm, người còn hài lòng. Nếu như người nguyện ý trao đổi lời nói, lão phu lại tiếp tế người một triệu linh thạch, hoặc là cái khác đồng giá đồ vật. Chỉ cần lão phu có, tuyệt không tiếc rẻ mắt thấy cá ba đã tâm động, hạc lão quái liền rèn sắt khi còn nóng, lại thêm một triệu linh thạch thẻ đánh bạc. Muốn nhất cử cầm xuống, đang lúc cá ba chồng mắt nhanh như chấp loạn chuyển, khó mà ủy quyết thời điểm, 340 số 6 trong bao xương truyền ra một cái âm thanh trong trẻo Chính là che đậy dung mạo tiêu phàm, nếu như là phỏng chế pháp bảo cực phẩm lời nói, tại hạ nơi này cũng là có một kiện. Cá đạo hữu nhìn qua tại hạ pháp bảo mới quyết định cũng không muộn một lời chưa tất, trong bao xương quang mang lóe lên một ngụm hàn mang bắn ra bốn phía nhạn linh đao bắn ra, cũng tại cá chừng ba trượng bên ngoài giữa không trung chìm nổi không chừng, linh áp không chút nào tại hạc lão quái cho ra long ngâm dưới thân kiếm, đồng thời trong đó rõ ràng mang theo động vật biển khí tức, dường như là dùng động vật biển vật liệu luyện chế mà thành bảo vật. Cái này miệng nhạn linh đao, lại là tiêu phàm được từ thiên nhai biển lực lão quái bọc hành lý, tựa hồ cũng là lực lão quái đã từng bản mệnh binh khí một trong, sử dụng quá nhiều năm, chân nguyên chi lực chìm đắm trong đó, uy lực mạnh, sớm đã vượt xa phổ thông phỏng chế pháp bảo cực phẩm. Chỉ bất quá tiêu phàm có cường đại pháp bảo không ít, cái này nhãn linh đao mới một mực cất giữ tại chữ vật vòng tay bên trong, không thấy ánh mặt trời. Bây giờ vừa vặn lấy ra cùng cá ba giao dịch, vừa thấy được cái này miệng nhãn linh đao, cá ba trong mắt lập tức hiện ra cực kỳ lửa nóng thần sắc. Không hề nghi ngờ, đây cũng là bảo bối tốt, trong lúc nhất thời, để hắn hảo hảo khó mà quyết đoán. Tiêu phàm cho ra dụ hoặc, còn không chỉ đây, lập tức lại ném ra ngoài một cái bình ngọc, trực tiếp bay về phía cá ba, cao giọng nói, "Cá đạo hữu, ta chỗ này còn có một bình đan dược, đối với tăng tiến vào nguyên anh kỳ tu sĩ công lực, có chút hữu hiệu. Nhất là tăng tiến vào nguyên anh sơ kỳ đạo hữu công lực, hiệu quả càng rõ ràng hơn. Đạo hữu không ngại mình dám định một chút a, à, có thể tăng tiến vào nguyên anh tu sĩ công lực đan dược. Dạng này linh dược, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, thực sự có người bỏ được lấy ra giao dịch." lập tức lại gây nên một phen oanh động trong hội trường ông ông, nghị luận ẩm ý. Vô luận là ở đâu bên trong, có thể tăng bồi dưỡng vì đan dược, đều là quý hiếm nhất bảo bối, mỗi lần giao dịch hội đều cực kỳ hiếm thấy đến, chỉ cần vừa xuất hiện, lập tức liền sẽ dẫn tới vô số người tranh đoạt. Là điển hình có tiền mà không mua được, so hạc lão quái ưng thuận một triệu linh thạch, càng có lực hấp dẫn. Người có lại nhiều linh thạch, cũng chưa chắc có thể mua được loại linh dược này. Cá ba nghe xong, tự nhiên cũng là mừng rỡ, Lập tức cũng không đi quản khác, một tay lấy kia bình ngọc bắt lấy, không kịp chờ đợi mở ra, một cỗ nồng đậm mùi thuốc lập tức thấu ra, tràn ngập tại cả cái giao dịch trong đại sảnh. A, à, thật là tinh thuần dược lực, lần này, ngay cả nguyên bản mặt không biểu tình rộng long đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trong hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tiếp cận kia bình ngọc, tán thưởng một câu. Tu chân giới thường thấy nhất chỉ sợ sẽ là đan dược, là người tu chân thiết yếu, trên cơ bản mỗi cái tu sĩ đều hiểu được luyện đan nhưng có thể đem đan dược tinh luyện đến trình độ như vậy cũng tuyệt đối là tông sư cấp tiêu chuẩn đây cơ hồ đã là đan dược bên trong cực phẩm kim châu thành y thánh há lại chỉ là hư danh hạng người cá ba thân là nguyên anh tu sĩ tự nhiên cũng ánh mắt không tầm thường lập tức liền phân biệt ra bình ngọc này bên trong chứa lấy chính là cực phẩm linh đan chỉ nghe bên trên vừa nghe đều để người ý chí lớn sướng cực kỳ hưởng thụ bình này vu linh đan chính là tiêu phàm ngưng kết nguyên anh về sau tỉ mỉ luyện chế dùng đều là chính tông nhất tối thượng phẩm linh quả linh dược, nguyên là vì chính mình chuẩn bị, chậm rãi phục dụng, tăng cường công lực, lấy rút ngắn tiến giai nguyên anh trung kỳ thời gian. Ai biết Hạo Dương thành một nhóm, cơ duyên xảo hợp, đem Âu Dương uy cưỡng đoạt đến Hạo Nhiên chính khí đều hút cho mình dùng, nhất cử tránh khỏi mấy chục năm khổ tu chi công, cùng Thiên Diệu tiên tử âm dương giao hợp về sau, thuận lợi đặt chân trung kỳ cảnh giới, cái này Vu Linh đan lại là không dùng được. Cần biết cái này vu linh đan là dựa theo nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nhu cầu đến luyện chế, đối chung kỳ tu sĩ cố nhiên cũng có thể tăng tiến vào công lực, nhưng hiệu quả lại muốn kém quá nhiều. Tiêu phàm sớm đã vì chính mình cái khác luyện chế mới phối phương vu linh đan, dùng linh dược dược tính càng mạnh, dược linh càng dài. Bình này vu linh đan, dùng để trao đổi kim giao vương bản mệnh vảy rồng, không có gì thích hợp bằng. Vị đạo hữu này không phải là vị luyện đan tông sư. Cái này vài miếng kim giao vương vảy rồng, lão phu có chút tác dụng, lại không biết vị đạo hữu này có thể hay không cho chút thể diện, không cùng lão phu tranh chấp. Không cùng cá ba làm ra quyết định, hạc lão quái liền mở miệng nói ra, nghe cái này ý trong lời nói, tựa hồ là cùng tiêu phàm thương lượng, ngữ khí lại là âm lạnh lùng, mang theo rõ ràng ý uy hiếp. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, không để ý chút nào nói, chỉ sợ muốn làm hạc đạo hữu thất vọng, cái này kim giao vương vảy rồng, đối với tại hạ cũng rất trọng yếu hắc hắc, đạo hữu tựa hồ là đường xa mà đến lại không biết là muốn ra biển hay là tại cái này Bắc Minh chi địa ở lâu, chúng ta kết giao bằng hữu như thế nào. Không dối gạt đạo hữu nói, tại cái này Bắc Minh chi địa, lão phu coi như có mấy phân hư danh, lúc cần thiết, có thể giúp được một điểm chuyện nhỏ hạc lão quái ngữ khí càng thêm âm lãnh, trong giọng nói ý uy hiếp cực kỳ rõ ràng. Một chút nguyên bản cũng muốn ra giá tu sĩ thấy thế, nhao nhao thức thời ngậm miệng lại, không còn đến lội vũng nước đục này. Hạc lão quái tại Bắc Minh chi địa âm hiểm độc ác, thế nhưng là có tiếng, bản thân lại là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tu vi kỳ cao bình thường nguyên anh tu sĩ ai cũng không dám đắc tội hắn nhìn thấy người này có bao xa liền trốn xa hơn tuyệt sẽ không chủ động đi trêu chọc thỉnh thoảng nghe tới có nơi khác đến tu sĩ không rõ nội tình lung tung đắc tội hạc lão quái cuối cùng đều không giải thích được biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mặc dù ai cũng không có chứng cứ nhưng đa số bản địa tu sĩ đều tâm lý nắm chắc nhất định là hạc lão quái đầu đuôi người này lòng chật hẹp thủ đoạn âm độc vô so. Tiêu phàm xong mi có chút nhân lại, nói, hạc đạo hiếu, cái này chỉ sợ không phù hợp giao dịch hội quy củ. Rộng long liền nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói thật ra, rộng long cũng rất không chào đón hạc lão quái, chỉ là vô duyên vô cớ, không muốn cùng hắn kết oán. Bây giờ tiêu phàm trực tiếp nói tới giao dịch hội quy củ, rộng long tự nhiên phải có cái minh xác tỏ thái độ. Tại hắn chủ trì giao dịch hội bên trên, hạc lão quái công nhiên uy hiếp ngoại lai tu sĩ, rất thế nhưng là hắn rộng long mặt mũi. Hừ hừ, tốt, tốt, tính lão phu không thức thời, mặt nóng dán tại mông lạnh bên trên, hắc hắc. Hạc lão quái giận tím mặt, lạnh như băng khẽ nói. Cá ba, người cần phải cầm chắc chủ ý, mắt thấy tiêu phàm không ăn hắn kia một bộ, hạc lão quái lập tức đem cái này miệng cơn giận đều chút lên cá ba trên đầu. Cá ba lấy làm kinh hãi, nguyên vốn đã động tâm hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, bận biểu sắp nắp bình ngọc tắc lại, hai tay ôm quyền, hướng hai bên chắp tay, nói, mời hạc tiền bối cùng vị đạo hữu này tha thứ, tại hạ hay là ý nghĩ kia, cái này kim giao vương bản mệnh vảy rồng, tại hạ muốn đổi một kiện pháp bảo cực phẩm. Mặc kệ là như thế nào pháp bảo cực phẩm đều được kỳ thật chiếu cá ba ý nghĩ trong lòng, nếu như tiêu phàm còn có thể lại thêm một bình vu linh đan, vậy hắn liền định đem cái này kim giao vương bản mệnh vảy rồng đổi cho tiêu phàm, nhưng hạc lão quái kẹp ở trong đó, lại làm hắn cực kỳ kiêng kỳ, cuối cùng không thể không cắn chặt hàm răng, cự tuyệt giao dịch này, trong lòng lại 10 điểm không bỏ dạng này tinh thuần cực phẩm đan dược đó là thật có thể ngộ nhưng không thể cầu a à. chỉ tiếc hắn thực tế là không dám đắc tội hạc lão quái cái này nếu là đáp ứng tiêu phàm vạn nhất ngoại lai này tu sĩ cũng là có lai lịch lớn hạc lão quái không thể chịu được người khác lại đem một ngụm oán khí đều vung trên đầu hắn đó cũng là vô cùng có khả năng tội gì đến ư trong lúc nhất thời giao dịch hội hội trường trở nên phi thường yên tĩnh lại không ai lên tiếng kim giao vương bản mệnh vẩy rồng tuy tốt pháp bảo cực phẩm lại càng thêm hiếm thấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ đầu đến cuối lại không có người mở miệng cùng cá ba giao dịch. Pháp bảo cực phẩm thực tế quá ít, khả năng không lớn lấy ra làm trao đổi. Cá ba trên mặt vẻ thất vọng cũng càng ngày càng đậm. Cá ba, ngươi nhưng cần nghĩ kỹ, ngươi giao dịch thời gian lập tức liền muốn đến hạc lão quái rét căm căm nhắc nhở nói. Lại trao đổi không đi ra, cái này kim giao vương bản mệnh vẩy rồng liền muốn nện trong tay, người dưới mắt tại giao dịch hội trận, có rộng long bảo bọc, không ai có thể đưa ngươi thế nào. Một khi đi ra cái này băng tuyết đại điện, vậy coi như không giống. Đến lúc đó có người tìm tới cửa, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Cái này tìm tới cửa người, kia cũng không cần phải khách khí, dĩ nhiên chính là hạc lão quái. Cá ba nuốt ngụm nước miếng, cầu viện như nhìn rộng long một chút. Rộng long cười ha ha một tiếng, nói, điểm này, cũng không cực khổ hạc đạo hữu hao tâm tổn trí, cá đạo hữu đã sớm cùng rộng nào đó đạt thành hiệp nghị, nếu như tại giao dịch này sẽ lên không thể đem này bản mệnh vảy rồng đổi đi, này bản mệnh vảy rồng liền giao cho rộng nào đó đảm bảo, muốn lấy pháp bảo cực phẩm đổi cái này vảy rồng đạo hữu, chỉ có thể cùng rộng nào đó giao dịch. Liền xem như cái đạo hữu bản nhân, cũng không có quyền lại đem này bản mệnh vẩy rồng thu hồi đi. Cái hiệp nghị này kỳ hạn là 20 năm, hạc lão quái nháy mắt biến phải sắc mặt tái xanh, trùng điệp hư một tiếng, lại không mở miệng. Không hề nghi ngờ, cá ba đây là cho mình lưu chuẩn bị ở sau hắn biết rõ cái này kim giao vương bản mệnh vẩy rồng đã tại giao dịch hội bên trên lộ mặt, mặc kệ cuối cùng có thể hay không giao dịch ra ngoài cũng không thể lại lưu ở trong tay chính mình, nếu không liền là muốn chết. hạc lão quái dạng này hung bạo bá đạo ra hỏa tìm tới cửa, người dám không cho đến lúc đó đừng bảo là pháp bảo cực phẩm, liền xem như phỏng chế pháp bảo cực phẩm long ngâm kiếm cùng kia một triệu linh thạch đều thành kính hoa thủy nguyệt giao đến rộng long trên tay, hắn là người làm ăn phải để ý cái tín dự cũng không dùng làm sao lo lắng. Cá đạo hữu thời gian nhanh đến, xem ra là thật không người nào nguyện ý dùng pháp bảo cực phẩm đến trao đổi cái này bốn chiếc phảy rồng, hay là đem đồ vật giao đến lão phu trên tay đi. Lão phu sẽ tận lực dựa theo đạo hữu yêu cầu, đem cái này mấy chiếc phẩy rồng sớm ngày đổi đi lại chờ dây lát, rộng long liền là mở miệng nói ra. Tham gia giao dịch hội khách quý nhiều như thế, lưu cho mỗi người giao dịch thời gian đều là có hạn. Cá ba trên chán che kín mồ hôi mịn, ngẩng đầu nhìn chung quanh, nhìn ra được, hắn là thật không cam tâm. Rộng long sắc mặt chìm xuống dưới, đã hắn đều mở miệng, con cá này ba lại vẫn luôn đang trì hoãn, tự nhiên khiến trong lòng của hắn không vui. Mắt thấy rộng long sắc mặt đã biến, cá ba không dám tiếp tục kéo dài, ống tay áo lắc một cái, liền muốn đem mấy cái hộp ngọc đều thu sắp nổi tới. Cá đạo hữu chậm đã, 340 số 6 trong dặp, tiêu phàm khẽ quát một tiếng, lập tức bóng người lóe lên, mọi người hoa mắt thời khắc, tiêu phàm đã đứng tại cá ba bên người một trận kinh a tiếng vang lên, tốt tuấn tuấn di thần thông, vị đạo hữu này, thế nhưng là nguyện ý dùng pháp bảo cực phẩm cùng tại hạ trao đổi. Cá ba thấy thế, lại là vui mừng quá đỗi, lập tức dừng lại động tác, khẩn cấp hỏi. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ước ao, mắt thấy đại kiếp sắp tới, trên thân ngay cả một kiện pháp bảo cực phẩm đều không có, lại như thế nào tại giao diện đại chiến khủng bố giết chóc bên trong cầu sống sót. Tiêu phàm cười cười, nói, pháp bảo cực phẩm tại hạ ngược lại là có một kiện, bất quá là là tại hạ bản mệnh pháp bảo. Khả năng không lớn lấy ra cùng đạo hữu trao đổi cá ba trận lúc thất vọng, há to miệng. Ăn một chút nói, kia, đạo hữu lại là ý gì? Tiêu phàm không để ý đến hắn nữa, cổ tay khẽ đảo, móc ra một cái chữ màu đỏ bình ngọc nho nhỏ, nhờ trong tay, ánh mắt bốn phía quét qua, sắc mặt lập tức trở nên trở nên nghiêm nghị, chậm chậm nói, bảy tiên tiểu hoàn đan một viên, đổi pháp bảo cực phẩm một kiện, nhưng có đạo hữu nguyện ý trao đổi. Cái gì, đây không có khả năng, Lời vừa nói ra, cả cái giao dịch sẽ lập tức giống sôi trào đồng dạng, lập tức sôi trào lên, vô số tiếng kinh hô, nghi vấn âm thanh liên tiếp. Bảy tiên tiểu hoàn đan, thật sự là lớn tên lừng lẫy, chính là tu chân giới hiếm thấy thánh dược chữa thương. Vị đạo hữu này, người cái này bảy tiên tiểu hoàn đan, thế nhưng là nghe đồn rằng, cửu chuyển đại hoàn đan giảm vị tiên đan, danh xưng có thể tái tạo lại toàn thân thánh dược chữa thương. La hét ẩm ý thật lâu, kính đạo hữu hét lớn một tiếng, đem tất cả tiếng nghị luận đều ép xuống, Lúc này mới hướng về phía Tiêu Phàm hỏi. Cửu chuyển đại hoàn đan là nghe đồn rằng chân chính tiên đan, nghe nói loại này tiên đan, quả thật có khởi tử hồi sinh kỳ hiệu, bất kỳ người nào mặc kệ chết bao lâu, chỉ cần khung xương vẫn còn, không có phá thành mảnh nhỏ, dùng cái này cửu chuyển đại hoàn đan về sau, lập tức liền có thể sống sót, tái sinh máu thịt, đầu thai làm người. Đây chính là cái gọi là mọc lại thịt từ xương. Tiêu Phàm mặc dù chưa từng thấy tận mắt cửu chuyển đại hoàn đan, lại tin tưởng vững chắc loại này tiên đan là thật tồn tại. Bởi vì Nam Cực Y Kinh bên trên ghi lại rõ ràng, Bảy Tiên Tiểu Hoàn đan chính là cửu chuyển đại hoàn đan giảm vị tiên đan. Đối chiếu cửu chuyển đại hoàn đan đan phương, giảm bớt mấy vị dược vật, đồng thời đem chủ dược dược linh cũng giảm bớt mấy ngàn năm thậm chí trên 10 ngàn năm nhiều. Mà cửu chuyển đại hoàn đan chủ dược, yêu cầu dược linh vô một không tại 100.000 năm phía trên. Tại Tiêu Phàm linh dược vườn bên trong, còn tìm không thấy dạng này dược linh xa xưa linh dược. Liền không biết linh dược vườn thứ ba vào bên trong phải chăng có dược linh 100.000 năm trở lên linh dược. Cứ việc tiêu phàm đã có nguyên anh trung kỳ tu vi, nguyên thần xuất khiếu về sau, cũng như trước vẫn là tiến vào không được nam cực tiên ông linh dược vườn thứ ba tiến vào. Có lẽ, muốn chờ hắn đặt chân ngộ linh kỳ về sau, mới có cơ hội tiến vào linh dược vườn thứ ba tiến vào, tìm tòi hư thực. Thân là Kim Châu thành một đời y thánh, khởi từ hồi sinh pháp môn, tiêu phàm đúng là có, tỉ như hóa huyết trúc linh, chính là khiến bính lão tiên sinh cùng đinh sán đều nhìn mà than thở thần hồ kỳ kỹ nhưng tiêu phàm rất rõ ràng cùng chân chính cửu chuyển đại hoàn đan tương đối mà nói hóa huyết trúc linh thực tế quá mức phức tạp quả thực liền cùng ngoài vòng giáo hóa man di phương pháp nguyên thủy đồng dạng tốn thời gian phí sức còn có thật nhiều hạn chế bởi vì hóa huyết trúc linh chỉ có thể tái tạo nhục thân cứu không được chân chính người chết nguyên thần tán coi như đem nhục thân cứu sống đó cũng là cái xác không hồn không có ý nghĩa gì chiếu nam cực y kinh ghi chép cửu chuyển đại hoàn đan là có thể hoàn chỉnh phục sinh một người đây là trên trời dưới đất khác nhau. Bảy tiên tiểu hoàn đan nếu là giảm vị linh đan, hiệu quả tự nhiên kém xa tít tắp cửu chuyển đại hoàn đan, nhưng cũng là khó gặp thánh dược chữa thương, trên nguyên tắc, chỉ cần không có tại chỗ bỏ mình, còn có một hơi tại, dùng cái này bảy tiên tiểu hoàn đan, liền có thể nhặt về một cái mạng. Giống Vũ Văn Chu Nhi Tử Vũ Văn nghiễm Liệp Vương Phạm Minh, đều là bởi vì chúng độc quá sâu, tổn thương nguyên bản thân thể, tiêu phàm mới không thể không dùng hóa huyết trúc linh vì bọn họ tái tạo nhục thân, nếu như vẻn vẹn chỉ là đơn thuần binh khí tổn thương, không có chúng độc, tự nhiên không cần đến như thế phiền phức, một viên bảy tiên tiểu hoàn đan liền đầy đủ. Tự nhiên, cái này bảy tiên tiểu hoàn đan cũng không phải nói luyện thành có thể luyện ra, dù coi như tiêu phàm có nam cực tiên ông linh dược vườn, lại tại Kim Châu thành dạng này linh dược nơi tập kết hàng, nhiều năm như vậy, cũng bất quá luyện ra mấy khỏa mà thôi, thực tế lại yêu cầu linh dược quá chân quý, rất nhiều dược vật, không phải có một thuộc tính, nam cực tiên ông linh dược vườn cũng tải bồi không ra, chỉ có thể tìm vận may. Lúc này, nếu như không phải kim giao vương bản mệnh Vậy rồng đối tăng lên vảy rồng giáp uy lực có không có thể thay thế tác dụng, tiêu phàm thật đúng là không nguyện ý dùng bảy tiên tiểu hoàn đan đi trao đổi. Cần biết cái này bảy tiên tiểu hoàn đan, ngay cả thiên diệu tiên tử đều chỉ từ tiêu phàm nơi đó đạt được một viên, thiếp thân mà giấu, chỉ có tại thời điểm nguy cấp mới sử dụng. Dạng này tiên đan, cho tới bây giờ liền không người lấy ra trao đổi qua, ai không phải làm bảo bối đồng dạng thu ở trong tay chính mình. Tiêu Phàm hướng Kính Đạo hiếu chỗ bao xương liền ôm quyền, mỉm cười nói, "Kính Đạo hiếu, chân chính có thể tái tạo lại toàn thân tiên đan, tại chúng ta cái này giao diện là không có, chỉ ít tại hạ chưa từng thấy qua. Cái này bảy tiên tiểu hoàn đan, là nghiêm ngặt y theo cổ phương luyện chế, quả thật là chữa thương linh dược, mặc kệ thụ thương đa trọng, chỉ cần không có tại chỗ vẫn lạc, còn có một hơi tại, cái này bảy tiên tiểu hoàn đan liền có hiệu quả." Điểm này, tại hạ tuyệt đối có thể cam đoan ngươi lấy cái gì cam đoan. Lần này, nói chuyện lại là hạc đạo hiếu, ngữ khí càng thêm thâm trầm. Tiêu phàm cười cười, nhìn đều không hướng hắn chỗ bao xương nhìn lên một cái, chỉ từ tốn nói, hạc đạo hiếu nếu không tin, cũng có thể không cùng tại hạ giao dịch chính là, tại hạ tuyệt sẽ không có ý kiến gì đồ vật tốt xấu, cũng nên mình nghiệm chứng, người khác cho ngươi lại nhiều cam đoan có làm được cái gì. Một câu liền đem hạc lão quái nén trở về, không lưu mảy may thể diện. Nhìn ra được, vị này ngoại lai tu sĩ, là thật không thèm để ý hạc lão quái vị này hậu kỳ đại tu sĩ uy hiếp hẳn là người này thâm tàng bất lộ cũng là một tên hậu kỳ đại tu sĩ cải trang giả dạng tốt kính nào đó liền tận mắt nghiệm một chút cái này tiên đan chất lượng cùng hạc lão quái khác biệt cùng là hậu kỳ đại tu sĩ kính đạo hữu lại cực kỳ sảng khoái vừa dứt lời một đạo bóng người cao lớn liền đến tiêu phàm trước mặt cá ba dọa đến kìm lòng không đặng về sau ngay cả lui lại mấy bước mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng đây là phản ứng tự nhiên đối mặt một tên có thể tùy tiện trọng thương mình hậu kỳ đại tu sĩ bất kỳ cái gì một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trong lòng đều sẽ khẩn trương cho dù là tại giao dịch hội trận cũng giống như vậy tiêu phàm lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút lẳng lặng đứng ở nơi đó trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt kính đạo hữu cũng không cùng tiêu phàm khách khí khẽ vươn tay liền từ tiêu phàm trong tay lấy đi cái kia trừ màu đỏ bình ngọc nho nhỏ mở ra nắp bình một đoàn hồng quang phóng lên tận trời một cỗ xa so vừa rồi vu linh đan còn muốn nồng nặc nhiều mùi thuốc lập tức tràn ngập ra ngay cả cách xa nhất bao xương bên trong tu sĩ đều có thể thật sâu cảm nhận được cái này tiên đan không giống bình thường mùi thuốc kính đạo hữu vội vàng thi triển thần thông đem đoàn kia hồng quang che phủ lên cái gọi là thần dược thông linh cái này kính đạo hữu là nghe nói qua cũng đừng làm cho cái này bảy tiên tiểu hoàn đan dược tính nhận ảnh hưởng gì mới tốt tiêu phàm chỉ là mỉm cười nhìn xem không có bất kỳ cái gì động tác mặt mũi tràn đầy chấn định Kính đạo hữu gắt gao tiếp cận trước mắt một viên đậu nành lớn nhỏ màu đỏ đan dược nhìn ra ngoài một hồi, lại hít một hơi thật sâu, khép hờ hai mắt, tinh tế phân rõ nửa chén trà nhỏ quang cảnh, mới chậm rãi mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy say mê vẻ vui mừng, liên tục gật đầu. Không sai không sai, đây đúng là bảy tiên tiểu hoàn đan, mà lại là tối thượng phẩm, không phải đại tông sư tiêu chuẩn, quả quyết luyện không ra chưa xong còn tiếp mời lục soát tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. Kính đạo hữu cũng là sảng khoái, tay trái một mực cầm trừ màu đỏ bình ngọc, tay phải ống tay áo lắc một cái, đen sáng lóng lánh, một cỗ kinh khủng linh áp đập vào mặt. Nguyên vốn đã đến gần cá ba không chịu được sắc mặt đại biến, lại liên tục không ngừng hướng lui về phía sau mấy bước. Chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một mặt khiên tròn, mặt này tấm thuẫn toàn thân trình màu xám sắt, ước chừng ba thước lớn nhỏ, tấm thuẫn mặt ngoài điêu khắc cực kỳ cổ phác hoa văn, lộ ra tương đương cổ xưa, bụi bẩn, không chút nào thu hút. Nhưng từ đó lộ ra linh áp, lại cường đại vô so, rõ ràng tỏ rõ lấy, đây là một kiện pháp bảo cực phẩm. Kính đạo hữu hai mắt híp lại, tiếp cận không trung khiên tròn, trong mắt lộ ra không bỏ chi ý, thở dài nói, ai nha, vốn định đem thứ này lưu cho Tôn Nhi dùng phòng thân, thật có chút không nữa a. À? Tiêu Phàm không có từ mặt này trên tấm chắn cảm ứng được kính đạo hữu quá mạnh khí tức, bởi vậy có thể thấy được, đó cũng không phải kính đạo hữu thường xuyên pháp bảo sử dụng, như cùng hắn lời nói, vốn là vì vãn bối chuẩn bị lễ vật, hiện tại nhưng lại không thể không lấy ra trao đổi cái này mai bảy tiên tiểu hoàn đan. Dù sao tại có khả năng khởi động lại giao diện đại chiến bên trong, bảy tiên tiểu hoàn đan dạng này thánh dược chữa thương, là chân chính bảo mệnh chuẩn bị ở sau. Dù coi như kính người nào đó là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, uy chấn một phương, cũng không có hoàn toàn chắc chắn bảo đảm mình tại giao diện đại chiến bên trong có thể toàn thân trở ra. Mặc kệ là loại nào đại chiến, bảo mệnh linh đan luôn luôn quý giá nhất, càng nhiều càng tốt tiêu phàm nếu không phải tự thân tinh thông y đạo, đồng thời có được nam cực tiên ông linh dược vườn nghịch thiên như vậy bảo vật, có thể đại lượng cung ứng mấy ngàn năm dược linh linh quả linh dược, cũng chưa chắc liền bỏ được cầm một viên bảy tiên tiểu hoàn đan đến đổi kim giao vương bản mệnh vảy rồng. Đạo hữu nhìn xem, mặt này tấm thuẫn, có thể hay không trao đổi ngươi tiểu hoàn đan. Kính đạo hữu cũng là cực người quyết đoán, chỉ thoảng qua cảm khái một chút, liền là ngẩng đầu lên. Nhìn về phía tiêu phàm, hỏi, tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, cái này liền muốn nhìn cá đạo hữu hài lòng hay không? cá đạo hữu hay là người tự mình đến kiểm hàng? tiêu mỗ liền tránh khỏi động thủ cá ba sớm đã mắt lộ vẻ mừng rỡ, hướng kính đạo hữu cùng tiêu phàm khẽ khom người. lúc này mới đi lên phía trước, nhấc tay đem kia tấm thuẫn chiêu đến trong tay mình, cẩn thận xem, miệng bên trong lại khách khí nói: nếu là kính tiền bối tự mình lấy ra bảo vật, vậy khẳng định là thượng đẳng pháp bảo cực phẩm. còn có thể là giả ha? À, kính đạo hữu cười hắc hắc, cũng không nói chuyện, mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin không sai, đây đúng là pháp bảo cực phẩm, tại hạ phi thường hài lòng. Đạo hữu thật muốn đem cái này pháp bảo cực phẩm, trao đổi tại hạ kim giao vương vảy rồng A. Xem thật lâu, cá ba rốt cục ngẩng đầu lên, mừng rỡ nói. Tiêu phàm cười cười, nói, chỉ cần cá đạo hữu tán thành liền tốt. Chúng ta cái này liền trao đổi cá ba không nói hai lời, liền đem kia bốn cái hộp ngọc giao đến tiêu phàm trong tay. Tiêu phàm ống tay áo lắc một cái, bốn cái hộp ngọc đồng loạt mở ra, mỗi cái trong hộp ngọc đều kim quang lóa mắt lộ ra cực kỳ cường đại linh áp, chính là kim giao vương bản mệnh vảy rồng, đồng thời đều là từ còn sống trưởng thành kim giao vương trên thân lấy xuống. Không thể giả được, có cái này bốn mảnh kim giao vương bản mệnh vảy rồng, hảo hảo luyện chế một phen. Đủ để cho vảy rồng giáp uy lực càng bên trên một bậc thang. Một chút nhất thượng đẳng pháp bảo cực phẩm, trải qua nhiều năm bồi dưỡng rèn luyện về sau. Đủ để cùng phỏng chế thông huyền uy lực của linh bảo tương đương, thậm chí còn có thể tiến một bước hướng thông huyền linh bảo tiến hóa mặc dù rất khó thật tiến hóa thành thông huyền linh bảo chính phẩm nhưng cũng có thể có thông huyền linh bảo một ít huy năng mà giống tiêu phàm dạng này không ngừng hướng bảo vật bên trong dung nhập cấp bậc cao hơn vật liệu chỉ cần hắn cảnh giới của mình có thể một đường tăng lên một ngày kia phải rồng giáp cùng vảy rồng kiếm trận thật tiến hóa thành thông huyền linh bảo chính phẩm cũng không phải hoàn toàn không có khả năng tốt quả nhiên đều là kim giao vương bản mệnh vảy rồng tiêu phàm ánh mắt khẽ quét mà qua liền đem bốn cái hộp ngọc đều một lần nữa đắp lên ống tay áo lắc một cái không trung hào quang chấp động, bốn cái hộp ngọc biến mất trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kính đạo hiếu cười ha ha, dưới chân độn quang cùng một chỗ, một câu cũng không nhiều nói, quay người về bọc của mình toa. Tiêu phàm hướng cá ba hơi liền ôm quyền, cũng không nói chuyện, lóe lên về 340 số sáu bao xương. Không hổ là Kim Châu Thành Y Thánh, quả thật tài đại khí thô vượt quá tiêu phàm ngoài ý liệu chính là, hắn vừa về tới bao xương, thiên diệu tiên tử thế mà lần đầu tiên trêu chọc hắn một câu. Tiêu phàm mỉm cười, đang muốn mở miệng biện giải cho mình, lại phát hiện thiên diệu tiên tử đã quay đầu lại, nhìn đều không nhìn hắn nữa, mỡ đông trên má ngọc, hiện lên hai bôi đỏ ửng nhàn nhạt. Đây là tiêu phàm lần đầu tại thiên diệu tiên tử trên mặt nhìn thấy như vậy tiểu nhi nữ thần sắc, không khỏi ngây người, nửa ngày nói không ra lời. Giao dịch hội tiếp tục tiến hành, chuẩn bị kết thúc thời điểm, còn xuất hiện một tông bảo vật, cũng làm cho tiêu phàm rất là tâm động. Bất quá hỗn nguyên thượng nhân tự mình tham dự đấu giá, tiêu phàm cũng không tốt lại ra tay, nếu như là Huệ Thiên Hào hoặc là mang trưởng quỹ ra mặt, tiêu phàm tất nhiên là không hề cố kỵ, nhất định sẽ tranh đoạt đến cùng. Nhưng hỗn nguyên thượng nhân tự nhiên là một ngoại lệ, tiêu phàm nhưng không nguyện ý cùng hắn đem quan hệ làm cứng rắn. Trong tương lai tầm bảo hành trình bên trong, hỗn nguyên thượng nhân hẳn là có thể tranh thủ đồng minh đối tượng. Dù sao Âu Dương Minh Nguyệt đem Huệ Thiên Hào cùng mang thành long đều kéo vào về sau, hỗn nguyên thượng nhân lập tức liền trở nên thế đơn lực cô, tình cảnh chưa hẳn liền so tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử càng tốt hơn nếu không phải thiên hương ngọc lộ thực tế quá mức mê người, lấy hỗn nguyên thượng nhân cơ trí, hơn phân nửa sẽ không lẫn vào tiến vào dạng này tầm bảo đoàn, tránh khỏi tối hậu quan đầu, bạch bạch làm mướn không công. Tiêu phàm cố nhiên là quân tử khiêm tốn, cũng không biểu hiện hắn không hiểu được hợp tung liên hoành quyền ngưu cơ biến. Lại là mấy cái canh giờ trôi qua, giao dịch hội cuối cùng kết thúc. Tiêu phàm chú ý tới, hạc đạo hiếu chỗ bao xương, sớm tại giao dịch hội kết thúc trước đó, liền người đã đi nhà trống thiên diệu tiên tử lạnh nhạt nói, kia họ hạc khả năng muốn tìm ngươi để gây sự ngược lại không chỉ là bởi vì tiêu phàm lột mặt mũi của hắn, quan trọng còn tại ở tiêu phàm tài phú để lộ ra. Tiểu tử này chẳng những có kim giao vương bản mệnh vảy rồng, còn có bảy tiên tiểu hoàn đan nghịch thiên như vậy tiên đan, vô luận như thế nào, đều không thể bỏ qua hắn. Tiêu phàm mỉm cười, nói, chính tốt nhìn nhìn thành ý của bọn hắn thiên diệu tiên tử liền khẽ gật đầu một cái, không nói thêm lời nào. Có nàng cùng tiêu phàm đồng hành, Hạc lão quái mặc dù là hậu kỳ đại tu sĩ, lại có sợ gì ư? Thiên Diệu tiên tử mặc dù không rõ ràng lắm Tiêu Phàm 5 năm này ở giữa tiến cảnh, nhưng đối Tiêu Phàm chiến lược cho tới bây giờ đều là đầy cõi lòng lòng tin. Người này còn tại nguyên anh sơ kỳ thời điểm, liền đã diệt sát qua trung kỳ cao thủ, huống hồ, Thiên Diệu tiên tử rõ ràng từ Tiêu Phàm trên thân cảm nhận được cùng 5 năm trước khác biệt uy áp. Uy thế như vậy là theo cảnh giới tăng lên trên diện rộng. Tự nhiên mà vậy lộ ra đến Mọi người từ băng tuyết đại điện vừa ra tới, liền riêng phần mình điều khiển độn quang. Vội vàng mà đi, tựa hồ nửa khắc đều không nghĩ dừng lại, miễn cho bị người khác nhớ thương. Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên tử vẫn như cũ đem cảnh giới của mình áp chế ở nguyên anh sơ kỳ giai đoạn, điều khiển độn quang không nhanh không chậm hướng khách sạn bên kia bay đi, tựa hồ ép căn bản không hề ý thức được gặp nguy hiểm tại tiếp cận. Hắc hắc, hai vị thật đúng là nhàn nhã a, hẳn là đem cái này xem như Du Sơn ngoạn thủy không thành. Hư giữa không trung bỗng nhiên vang lên hạc lão quái thâm trầm thanh âm, tùy theo một trận gợn nước vặn vẹo. Ba cái bóng người từ trong hư vô hiện thân mà ra, ngăn ở tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử phía trước. Đi đầu một người, thân mặc màu đen áo choàng, tơ vàng thêu một bên, dưới hàm ba túm màu xám dâu dài, sắc mặt xanh lét cho, cực gầy, tựa như khô lâu, bao ra lấy xương cốt. Một khí thế âm trầm, từ trên người hắn trực thấu ra, làm cho chung quanh nguyên bản liền kỳ hàn vô so không khí, càng thêm phảng phất muốn triệt để đông kết. Người này dĩ nhiên chính là hạc lão quái. Phía sau hắn thì đi theo hai tên trẻ tuổi thị nữ. Đều đều xinh đẹp như hoa, dáng người ngạo nhân, quần áo 10 điểm bại lộ. Đều có kim đan sơ kỳ tu vi, tiêu đạo hiếu, ta thật không biết ngươi là quá ngu xuẩn hay là quá kiêu ngạo. Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không có phát giác được nguy hiểm không? Hạc lão quái nhìn từ trên xuống dưới tiêu phàm, miệng bên trong chật chật có âm thanh. Trong mắt thần sắc lại là kinh ngạc lại là hiếu kỳ. Nguy hiểm, tại hạ còn thật không có cảm thấy, chớ không phải đạo hữu nói liền là chính ngươi a. À. Đạo hữu cảm thấy, bằng một mình ngươi, liền có thể để chúng ta cảm nhận được cái gì nguy hiểm. Tiêu phàm cũng không khách khí chút nào nhìn từ trên xuống dưới hắn, khóe miệng hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Tốt, rất tốt, quả nhiên ngạo khí cực kỳ. Nói thực ra, ta thích nhất ngạo khí người, dạng này làm mới có ý tứ, nếu là hèn nhát nguyễn đản, vậy liền không có hương vị. Tiêu đạo hữu nói, ngươi là dự định làm sao hướng ta cầu xin tha thứ. Nếu như ngươi bây giờ liền cầu xin tha thứ, chỉ cần ngươi giao ra kim giao vương bản mệnh vảy rồng, lại giao ra còn lại bảy tiên tiểu hoàn đan, ta liền có thể tha cho ngươi một cái mạng. Ai, tuyệt đối đừng nói với ta, ngươi liền viên kia tiểu hoàn đan A. Nếu thật là chỉ có một viên lời nói, kia ngươi chính là đồ đần. Hạc lão quái âm âm nói, trong mắt quang mang lại càng thêm nóng bỏng, phảng phất mãnh thú nhìn thấy làm hắn tâm động nhất con mồi. Tiêu phàm liền cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, hạc đạo hiếu, ta không có thời gian cùng ngươi tại cái này nói mò. Nếu như ngươi bây giờ lập tức biến mất, ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Bằng không mà nói, ta cùng bằng hữu của ta, đều sẽ rất tức giận thật sao. Vậy liền đem bằng hữu của ngươi đều gọi đến để lão phu kiến thức một chút, nhìn xem ta có thể hay không bị hù chết. Hạc lão quái vừa nói vừa cười lên ha hả, phía sau hắn hai tên thị nữ cũng đi theo cười khanh khách không thôi, tựa hồ tiêu phàm nói sai cái gì rất quan trọng. Cút, ngay vào lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên tuy là giọng nữ lại tràn đầy cao cao tại thượng không thể nghi ngờ uy nghiêm hạc lão quái tiếng cười im bặt mà dừng bỗng nhiên mở to hai mắt hư giữa không trung không biết lúc nào lại có bốn người hiện thân mà ra bốn cá nhân trên người linh áp đều cực kỳ khủng bố mảy may không kém hắn trong đó hai người càng là thâm bất khả chắc khí tức xa so hắn càng thêm cường đại cùng lúc đó tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử khí tức trên thân cũng đang lặng lẽ nổi lên biến hóa trở nên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng khiến người sợ hãi. Hạc lão quái hai mắt, gắt gao chăm chú vào Âu Dương Minh Nguyệt trên thân, dần dần lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Còn mang theo thật sâu e ngại, rất hiển nhiên, hắn đã đoán được Âu Dương Minh Nguyệt thân phận. Thân là hậu kỳ đại tu sĩ, đối phương vẫn như cũ có thể cho hắn loại này thâm bất khả chắc uy áp, lại là như vậy đẹp như thiên tiên, lại vẫn cứ là tóc trắng phơ. Rõ ràng như vậy đặc điểm hội tụ tại trên người một người hạc lão quái coi như chưa hề đi qua đại tề nước hạo dương thành cũng có thể biết mình lần này đắc tội rốt cuộc là ai thấy hạc lão quái ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc nhích âu dương minh nguyệt ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng sắc bén vô so cho đến lúc này hạc lão quái mới giật nảy mình dùng mình một cái toàn thân mồ hôi lạnh lập tức bốc lên sắp xuất hiện đến nháy mắt ướt đẫm trọng y thanh thảm thảm mặt gầy bên trên sớm đã chất đầy thiếu dung hai tay ôm quyền sống lưng thật sâu cong xuống dưới cái mông cao cao quật khởi cút, còn không có cùng hạc lão quái mở miệng nói chuyện, Âu Dương Minh Nguyệt lại lạnh lùng quát lớn một câu, như trước vẫn là một chữ. Lại đem hạc lão quái miệng đầy lời nịnh nọt đều đều chắn trở về. Đúng đúng, tại hạ minh bạch, ta lập tức lăn, lập tức liền lăn. Trở lại khách sạn, tiêu phàm lập tức tại mình, động, phủ bày ra nguyên bộ đào, hoa, huyến trận, cẩn thận tỉ mỉ. Thiên diệu tiên tử nhìn xem hắn bận rộn, không rên một tiếng. Lần này xuất hành, Thiên diệu tiên tử từ đầu đến cuối cùng tiêu phàm ở cùng một chỗ, song túc song phi, chỉ ít trong mắt người ngoài, hai người bọn họ là vợ chồng một thể. Tại Âu Dương minh nguyệt trước mặt, rất cần thiết làm như vậy. Tiêu phàm tạm thời vẫn là trung kỳ cảnh giới, thiên diệu tiên tử cũng chưa từng khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, một nhóm sáu người, lấy hai người bọn họ yếu nhất, nhất định phải bảo đoàn. Bố trí song đào, hoa, huyến trận, tiêu phàm ống tay áo lắc một cái, một đạo cuồng phong thổi qua hoàng đường thân thể to lớn hiển lộ mà ra hoàng đường đã khôi phục như lúc ban đầu sớm liền có thể không cần đợi tại linh thú điểm bên trong nhưng lần này là hoàng đường mình kiên quyết yêu cầu cùng tiêu phàm cùng đi biết tiêu phàm đắc tội hạo thiên tông đại trưởng lão còn muốn cùng mấy tên hậu kỳ đại tu sĩ cùng một chỗ tầm bảo hoàng đường vô luận như thế nào cũng không thể yên tâm cứ việc dưới mắt tiêu phàm tu vi đã ở trên hắn hoàng đường vẫn kiên trì nói thêm một người liền nhiều một phần lực lượng tiêu phàm không lay chuyển được đành phải dẫn hắn cùng một chỗ. Hoàng đường vừa vừa hiện thân, lập tức hét lớn một tiếng, sau lùi lại mấy bước, mắt lom lom tiếp cận cách đó không xa thiên diệu tiên tử. Không hề nghi ngờ, thiên diệu tiên tử hậu kỳ đại tu sĩ cường đại linh áp đối hoàng đường tạo thành cực lớn đâm kích. Trước đó, hoàng đường còn chưa từng cùng thiên diệu tiên tử gặp mặt qua, chỉ nghe tiêu phàm nhắc qua nàng. Tiêu phàm bận biểu tức nói, hoàng tam ca không cần khẩn trương, đây là thiên diệu cung chủ, ta và ngươi nói qua hoàng đường lập tức giật mình bận biểu sắp cẩn thận thu vào, chất phát cười một tiếng, hướng thiên diệu tiên tử ôm quyền nói, lâm lang sơn hoàng đường, gặp qua thiên diệu tiên tử. Tại hạ là kẻ thô lỗ, không biết lệ tiết, mời tiên tử chớ trách thiên diệu tiên tử khẽ không người, từ tốn nói, người tốt, ta nghe tiêu phàm nói qua người tại trong mắt người khác, thiên diệu tiên tử quá cũng khinh thường, quả thực chính là không coi ai ra gì. Chỉ có tiêu phàm rất rõ ràng, thiên diệu tiên tử có thể nói lên một câu như vậy, đã rất cho hoàng đường mặt mũi, đoán chừng hơn phân nửa hay là xem ở tiêu phàm trên mặt. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói, tam ca, chúng ta thời gian quý giá. Nói ngắn gọn, người xem trước một chút cái này. Nói, ống tay áo lắc một cái, kia bốn cái chứa kim giao vương vảy rồng, ngọc, hộp bay, bắn, mà ra, tại hoàng đường trước mặt xếp thành một loạt. Đây là, kim loại, tính, giao long vảy rồng. Hoàng đường đầu tiên là giật nảy cả mình, quan sát tỉ mỉ qua cái này bốn chiếc vảy rồng về sau, không khỏi kinh hỉ, giao thêm, Tiêu Phàm liền cười, không hổ là trời sinh luyện khí tông sư, mặc dù chưa thấy qua kim giao vương bản mệnh vảy rồng, hay là liếc thấy ra. Đúng, đây là trưởng thành kim giao vương bản mệnh vảy rồng, kim loại, tính, thuần linh thể, cũng là động vật biển bên trong cứng rắn nhất lân phiến. Thời thế hiện nay, có thể tại trình độ cứng cáp bên trên vượt qua cái này mấy chiếc vảy rồng đồ vật thật đúng là hiếm thấy cực kỳ hoàng đường càng là vừa mừng vừa sợ, hoảng sợ nói, trưởng thành kim giao vương. Đó không phải là trong truyền thuyết thiên long hậu duệ A. À trong biển rộng hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Đúng vậy quá tốt, có cái này bốn mảnh bản mệnh vảy rồng, người bộ kia vảy rồng giáp cùng vảy rồng kiếm trận liền có thể một lần nữa rèn luyện hoàng đường lập tức liền biết được tiêu phàm đem hắn triệu hoán đi ra chân thực dụng ý. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu, lại lắc một cái ống tay áo, vảy rồng giáp nổi lên, tính tính huyền phù tại giữa không chung, thanh sáng nóng lánh. Linh khí, bức người, coi như không thông qua một lần nữa rèn luyện, cái này vảy rồng giáp cũng là 10 điểm khó được pháp bảo cực phẩm, lực phòng ngự cực nó cường hãn. Hoàng đường hơi trầm xuống, ngâm, liền nói, huynh đệ. Cho ta ba tháng, ta trả lại ngươi một bộ hoàn toàn mới khôi giáp tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ nói, tam ca, chúng ta không có nhiều thời giờ như vậy, sao, dễ sẽ đã kết thúc, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người đổi được không ít đồ tốt, lại lưu tại cái này bờ biển thành nhỏ, đã không có chút ý nghĩa nào, chỉ sợ lập tức liền sẽ lên đường chạy tới huyền, âm, bắc cực cung khống chế địa bàn. Thời gian cấp bách, thực tế là trì hoãn không dậy nổi. Hoàng đường nói, nếu như ngươi cho ta làm giúp đỡ, thời gian có thể rút ngắn một nửa tiêu phàm nhìn thiên diệu tiên tử một chút, nói, nếu như chúng ta đều làm cho ngươi giúp đỡ, bao quát hắc lân, thậm chí thanh huyết ma ngẫu cũng coi là, nhất nhanh cần muốn bao lâu thời gian. Thổ ma ngẫu mặc dù cũng tương đương cùng nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, lại vô chi vô biết, tại luyện khí chuyện như vậy cấp trên, không giúp đỡ được cái gì. Mà biển kiêu khung xương lại không giống, mặc dù chỉ là một bộ khung xương, lại là sống, đã có mình linh hồn, Cùng thổ ma chợt có lấy bản chất khác biệt. Hoàng Đường ánh mắt tại Thiên Diệu Tiên Tử trên mặt đảo qua, cắn răng cẩn thận nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, nửa tháng. Đây là nhanh nhất, không thể lại ít, nếu không liền có khả năng xảy ra sự cố, nếu thật là luyện hỏng, vậy liền quá đáng tiếc tiêu phàm nhẹ gật đầu. Mặc dù thời gian rất gấp bách, nhưng nửa tháng, Âu Dương Minh Nguyệt hẳn là sẽ còn cho hắn cái mặt mũi. Dù sao Tiêu Phàm đã biểu hiện ra hắn tại xem bói phương diện hơn người chi năng có bản lĩnh người tổng là có thể có được càng nhiều tôn trọng. Sau 15 ngày, một nhóm 6 người rời đi bờ biển thành nhỏ, hướng chân vũ cửa tổng đàn sở tại địa tiến đến. Kia là chân vũ nước thủ đô, ở nơi đó, có thẳng tới huyền, âm, nước truyền tống trận. Mặc dù trên đường đi tận khả năng sử dụng truyền tống trận, đuổi tới huyền, âm, nước bờ biển thành nhỏ cáp duy thành thời điểm, cũng đã là hai tháng về sau. Nam Châu đại lục thực tế quá mức rộng lớn, nhất là cực bắc chi địa, hoang vắng dù là một nhóm sáu người đều tốc độ bay kinh người, hoa, đang đi đường bên trên thời gian hay là không ít. Cáp suy thành quy mô, so chân vũ nước tòa kia bờ biển thành nhỏ hơi lớn chút. Tiêu phàm vừa bước lên cáp suy thành, lập tức liền cảm giác tòa thành trì này bầu không khí cùng chân vũ nước tòa kia bờ biển thành nhỏ bầu không khí rất là khác biệt. Cáp suy thành không khí ngột ngạt được nhiều, một đường nhìn thấy, phần lớn là ma đạo tu sĩ, trong đó còn có không ít quỷ đạo tu sĩ, âm âm u tĩnh mịch, để người gặp một lần phía dưới liền rất không thoải mái bọn hắn mấy cái này tu luyện chính đạo công pháp ngoại lai tu sĩ, tại chân vũ nước thời điểm không có chút nào làm người khác chú ý, tại huyền âm, nước lại 10 điểm trói mắt. Cũng may một nhóm 6 tên nguyên anh tu sĩ, chân chính dám nghĩ cách người vẫn là rất ít, chỉ là những nơi đi qua, lại có người không đoàn tương tin tức này hướng riêng phần mình tông, cửa, bẩm báo. 6 tên tu luyện chính đạo công pháp nguyên anh tu sĩ, vội vã hướng bắc minh biển cả tiến đến, tổng hẳn là có nguyên nhân gì a à? Nếu như huyền, âm, nước người biết, một chuyến này sáu người có năm tên hậu kỳ đại tu sĩ trong đó thậm chí còn bao quát âu dương minh nguyệt chỉ sợ sẽ gây nên cả nước chấn động huyền âm bắc cực cung mặc dù cũng danh liệt ma đạo thập đại tông cửa nhưng mọi người cũng công nhận huyền âm giáo xếp hạng tương đối dựa vào sau tại thập đại ma đạo tông cửa bên trong thế lực tương đối yếu kém bất quá huyền âm giáo mạnh yếu mảy may cũng không để tại âu dương minh nguyệt cùng trong mắt người bọn hắn lần này vốn cũng không phải là hướng về phía huyền âm bắc cực cung đến nhưng mà, bọn hắn đến Cáp suy Thành về sau, nhưng lại không thể không cùng huyền, âm, bắc cực cung đánh, giao, nói. Nguyên nhân rất đơn giản, huyền, âm, bắc cực cung tại Cáp suy Thành trực tiếp thiết một cái phân đà, cắt cử một vị hậu kỳ đại tu sĩ tỏa chấn, quản lý cả tòa thành trì. Trước đó, bọn hắn đều chưa từng tự mình đến qua Cáp suy Thành, tất cả có quan hệ Cáp suy Thành tin tức, đều là nghe nói. Bất quá có một chút có thể khẳng định, chỉ ít tại 30 năm trước, Huyền Âm, Bắc Cực Cung còn chưa từng tại Cáp suy Thành thiết lập phân đà, đồng thời cắt cử một tên hậu kỳ đại tu sĩ tỏa chấn. Làm ma đạo thập đại tông, cửa, bên trong xếp hạng tương đối dựa vào sau giáo phái, Huyền Âm, Bắc Cực Cung nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng không có hạo thiên tông nhiều như vậy. Bình thường đến nói, đại tu sĩ đều sẽ tỏa chấn tổng đàn, làm sao lại chạy đến như thế chỗ thật xa đến chấn thủ. Mặc dù nói, khống chế Cáp suy Thành dạng này động vật biển thợ săn thành trì có thể thu hoạch được cực kỳ khách quan lợi nhuận, nhưng cũng không phải để một tên đại tu sĩ lao sư viễn trinh quá cứng lý do. Lấy huyền, âm, giáo tại cực bắc chi địa thực lực, bọn hắn chỉ cần phải ở chỗ này cắt cử mấy tên trung kỳ sơ kỳ nguyên anh tu sĩ cũng liền đầy đủ. Dù coi như là cái khác đại tu sĩ, cũng phải cấp huyền, âm, bắc cực cung một bộ mặt. Phải biết trong đó nguyên do, ngược lại cũng không phải quá khó. Huệ thiên hào tự thân xuất mã, rất nhanh liền có hồi âm. Huệ, cửa, chủ phương pháp 10 điểm đơn giản thô bạo, bắt lấy một tên lạc đàn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, gọn gàng dứt khoát, lộ, ra mình đại tu sĩ khủng bố tu vi, tiếp xuống vô luận hắn hỏi cái gì, vị kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng không dám có nửa điểm trần chờ một mạch tất cả đều nói cho hắn. Tên kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nói, huyền âm, bắc cực cung rất sớm trước kia, ngay tại các duy thành thiết phân đà, quản lý cả tòa thành trì. Bất quá động vật biển thợ săn phần lớn cường hãn, tính cách kiệt ngạo bất tuần, bình thường cũng không nguyện ý phục tùng quản thúc, trong đó không ít đều có nguyên anh trung kỳ trở lên tu vi, huyền âm, bắc cực cung phân đà thủ lĩnh, cũng không dám quá mức cường thế, ngữ khí nói là quản lý thành trì, còn không bằng nói là cân đối. Thẳng đến 10 năm trước, vui đại trưởng lão mới tự mình đuổi tới các duy thành tọa chấn. Khi đó, chính là nghe đồn rằng Bắc Minh Biển cả chỗ sâu thượng cổ cấm xuất hiện không gian dị thường, sóng, động thời điểm. Mặt ngoài nhìn, vui đại trưởng lão là vì kia thượng cổ cấm địa không gian dị thường, sóng, động đậy đến tọa chấn, nhưng không lâu sau đó, mọi người liền phát hiện, kỳ thật không phải có chuyện như vậy. Vui đại trưởng lão mục đích tới nơi này rất đơn giản hắn là hướng về phía động vật biển, tinh, hồn đến. Động vật biển nội đan, tinh, máu, lân phiến, gân cốt cùng các loại tài liệu đều rất đáng tiền, nhưng động vật biển, tinh, hồn, lại ít có người hỏi thăm. Thẳng đến vui đại trưởng lão xuất hiện, vị này vui đại trưởng lão thu thập nhiều như vậy cao giai động vật biển, tinh, hồn làm cái gì? Nghe Huệ Thiên Hào tự thuật, hồn nguyên thượng nhân tựa hồ có chút không hiểu, hỏi. Cái này ta cũng hỏi qua, người kia nói, rất có thể vui đại trưởng lão là muốn tu luyện một cửa, quỷ đạo bí thuật, lúc này mới muốn dùng đến đại lượng động vật biển, tinh, hồn. Nhạc đạo hữu mở giá cả không thấp, cho nên qua nhiều năm như vậy, hắn xác thực thu tập được không ít cao giai động vật biển, tinh, hồn. Thậm chí có động vật biển thợ săn vì ham nhạc đạo hữu mở ra mức thường, không tiếc một thâm nhập hơn nữa đến Bắc Minh Biển cả chỗ sâu, bắt giết càng nhiều cao giai động vật biển Huệ Thiên Hào nói. Lời giải thích này ngược lại là rất hợp lý. Huyền, âm, giáo chủ tu công pháp, vốn là khuynh hướng cùng quỷ đạo, nhạc ninh thân là huyền, âm, bắc cực cung đại trưởng lão, tu luyện lớn uy lực quỷ đạo bí thuật, đương nhiên. Chỉ là ở một cái chính là 10 năm, chẳng lẽ còn chưa từng thu tập được đủ nhiều động vật biển, tinh, hồn. Đến cùng tu luyện cái gì quỷ đạo bí thuật, cần cái này rất nhiều cao giai động vật biển, tinh, hồn đi tìm Nhạc Ninh, Âu Dương Minh Nguyệt quyết định luôn luôn đơn giản như vậy trực tiếp. Quy, đối với người khác xem ra, Huyền Âm giáo tại các suy thành phân đà đã có một tên hậu kỳ đại tu sĩ tự mình tỏa trấn, cái gọi là phòng hộ biện pháp, cũng chính là làm dáng một chút thôi, chẳng lẽ còn có người dám xông vào không thành. Bất quá Nhạc Ninh cho tới bây giờ không cho là như vậy. Thân là Huyền Âm Bắc Cực cung đại trưởng lão, Nhạc Ninh là có tiếng cẩn thận. Tu chân giới tàng long ngọa hổ, người tài ba xuất hiện lấp lấp dù coi như là hậu kỳ đại tu sĩ cũng chưa chắc liền có thể phớt lờ từ nam châu đại lục các nơi chạy tới nơi này đến đi săn động vật biển tu sĩ cấp cao đếm không hết đã từng thậm chí có hai tên hậu kỳ đại tu sĩ cùng nhau ra hải bổ săn yêu thú tiền lệ nhạc ninh nào dám khinh thường bởi vậy huyền âm sơn trang đề phòng xâm nghiêm ngày bình thường chỉ cần có người tới gần lập tức liền sẽ gặp phải cường đại pháp trận công kích có bố trí như vậy kín đáo pháp trận vui trưởng lão mới có thể an tâm tu luyện Huyền Âm Sơn Trang Phòng hộ Đại trận là từng tầng từng tầng bố trí, càng đi bên trong, pháp trận chi lực càng mạnh. Mà tất cả pháp trận ở trung tâm chính sử Vu Nhạc thả tu luyện mật thất ngay phía trên. Chỗ kia mật thất là toàn bộ Huyền Âm Sơn Trang lực phòng hộ mạnh nhất chỗ, đồng thời cũng đối tu luyện mật thất đưa đến chấn áp tác dụng. Nhiều năm trước tới nay, Nhạc Ninh tự mình ngồi chấn hải bên cạnh thành nhỏ trắng trận thu thập cao giai động vật biển tinh hồn, chính là vì muốn tu luyện một loại bí thuật. Loại bí thuật này có thể nói là Huyền Âm Bắc Cực cung uy lực truyền thừa cường đại nhất, lại không phải chính tông nhất truyền thừa, mà là nhiều năm trước từ một vị giáo chủ một mình sáng tạo. Theo lý thuyết, nếu là giáo chủ một mình sáng tạo công phu, như vậy nhất định nhất định là huyền âm bắc cực cung chính tông truyền thừa, nhưng mấy trăm năm qua, trừ sáng tạo công pháp này vị giáo chủ kia luyện thành qua bên ngoài, liền không còn có cái khác huyền âm giáo đệ tử luyện thành qua, sau đó liền một mực đem gác xó, không người hỏi thăm. Thẳng đến Nhạc Ninh quyết định lần nữa nếm thử Nói đến, Nhạc Ninh cũng là bất đắc dĩ. Hắn biết tình hình của mình, nếu là tuần tự dần tiến vào, như vậy cả cuộc đời này đều không có chút nào cơ hội tiến giai Ngộ Linh Kỳ, muốn nâng cao một bước, đạp lên chân chính vĩnh sinh đại đạo, chỉ có thể mở ra lối riêng. Trước thay mặt giáo chủ một mình sáng tạo bộ công pháp này, cố nhiên tàn nhẫn bá đạo, nhưng mà nếu như tu luyện có thành tựu, lại không nhỏ hy vọng đột phá bình cảnh, lần nữa tiến giai. Thời khắc này mật thất dưới đất, âm phong trận trận, quỷ ảnh lay động một mảnh quỷ khóc sói gào. Một tên áo đen lão giả khoanh chân ngồi tại mật thất chính giữa, hai tay bấm quyết, mí mắt khép hờ. Miệng lẩm bẩm, trên trán thấm ra từng ly từng tí mồ hôi. Không thể nghi ngờ, tên này áo đen lão giả chính là Huyền Âm giáo đại trưởng lão Nhạc Ninh. Không biết tại sao, gần đây khoảng thời gian này, luyện hóa những này động vật biển tinh hồn đã càng ngày càng khó, kém xa ngay từ đầu lúc dễ dàng như vậy, chẳng những luyện hóa tinh hồn lúc cực kỳ phí sức, mà lại càng thêm tâm thần có chút không tập trung thậm chí ngay cả trước kia luyện hóa những cái kia tinh hồn tựa hồ cũng cho tàn lại cháy ngo ngoe muốn động đang lúc nhạc ninh đau khổ kiên trì thời điểm mật thất đại môn lại từ từ mở ra ai cái này giật mình coi là thật không thể coi thường nhạc ninh nhảy lên một cái thân thể cấp tốc hướng mật thất một bên bay đi tay phải vừa nhấc một trường đánh ra lập tức cuồng phong gào thét uy thế cực kỳ kinh người không hổ là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tiện tay một kích cũng có to lớn uy danh nhưng kế tiếp phát sinh hết thảy lại làm cho nhạc ninh càng thêm giật mình chỉ nghe phích lịch một tiếng nhạc ninh trước mắt kim quang chớp loạn như là một vòng kim sắc mặt trời ở trong mật thất từ từ bay lên nháy mắt liền đem cái này trong mật thất âm phong quỷ ảnh đều quét sạch sành xanh nhạc ninh tiện tay đánh ra kiêu uy thế kinh người một trường càng là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi phảng phất đụng phải trời sinh khắc tinh trong lúc nhất thời nhạc ninh trong đầu loạn cả một đoàn không biết cái này biến cố là thế nào phát sinh theo lý Tuyệt không nên có sinh người vô thanh vô tức bỗng nhiên đi tới hắn tu luyện mật thất, tầng tầng bố trí phòng hộ pháp trận coi như không ngăn cản nổi, cũng sớm nên phát ra cảnh báo, để Nhạc Ninh có đầy đủ thời gian lại ứng đối tức sắp đến nguy hiểm. Như bây giờ không hiểu thấu liền bị người giết đến tận cửa, lại là chuyện gì xảy ra? Mà lại, mặc dù chỉ giao tay khẽ vẫy, Nhạc Ninh tâm đã hoàn toàn chìm xuống dưới. Đối thủ thực tế quá mạnh, nhất quán tâm cao khí ngạo vui đại trưởng lão, cũng không nhịn được vì đó khí tự cố nén không có ra chiêu thứ hai. Điện quang màu vàng dần dần tán đi, nhạc ninh rốt cục nhìn thấy, đứng tại cửa mật thất tóc trắng nữ tử, diễm như đảo lý, trắng như xương tuyết. Tốt một vị tuyệt thế giai nhân, Âu Dương đại trưởng lão. Trong chấp nhóm này, nhạc ninh cố nhiên mới mở miệng liền kêu lên Âu Dương minh nguyệt danh tự, lại mặt mũi tràn đầy không dám tin kinh ngạc thần sắc. Nhiều năm trước kia, nhạc ninh chưa tiến giai đại tu sĩ thời điểm từng cùng Âu Dương Minh Nguyệt từng có gặp mặt một lần, đối vị này công tham gia tạo hóa nhưng lại diếm tuyệt thiên hạ hạo thiên tông đại trưởng lão ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Chỉ bất quá khi đó, thân phận của song phương địa vị cách biệt quá xa, nhạc ninh tại Âu Dương Minh Nguyệt trước mặt kính cẩn cẩn thận, ngay cả một câu lời cũng không dám nói. Tại vô số tu sĩ trong mắt, Âu Dương Minh Nguyệt là một cái truyền kỳ, vĩnh viễn cao cao tại thượng khó mà suy nghĩ. Hiện nay, vị này cửu thiên tiên nữ hạo thiên tông đại trưởng lão, bỗng nhiên ra hiện tại hắn luyện công mật thất cổng, thực tế để nhạc ninh trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra, có lẽ là bởi vì Âu Dương Minh Nguyệt xuất hiện để nhạc ninh quá mức giật mình, thậm chí ngay cả đứng tại bên người nàng hỗn nguyên thượng nhân cùng Huệ Thiên Hào hai vị này hậu kỳ đại tu sĩ, đều trực tiếp thành không khí, bị nhạc ninh hoàn toàn không nhìn. Nhạc đạo hiếu, Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, nhàn nhạt lên tiếng chào, đối với mình bỗng nhiên phá hủy người ta luyện công mật thất đại môn, không có chút nào ái náy chi ý. Bất quá để nhạc ninh âm thầm thở vào một cái chính là, Âu Dương Minh Nguyệt tựa hồ cũng không phải chuyên đến giết mình, nếu không nơi nào sẽ cho hắn cơ hội thở dốc. Nhạc đạo hiếu, mạo muội tại hạ nhạc tây hốn nguyên tử hốn nguyên thượng nhân hai tay ôm quyền, ngậm cười nói. Hạo nhật môn Huệ Thiên Hào, gặp qua nhạc đạo hiếu Huệ Thiên Hào cũng ôm quyền hướng nhạc ninh chắp tay. Cho đến lúc này, nhạc ninh mới rốt cuộc chú ý tới hai vị này hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại, không khỏi hít một hơi thật dài khí lạnh, trong lòng ngược lại an định lại. Đối phương bày ra đội hình như vậy, ngược lại để hắn lại không có ý kiến gì. Lấy một đối ba, đừng bảo là khẳng định đánh không lại, chỉ sợ ngay cả chạy đều chạy không thoát. Đã như vậy, còn không bằng chấn định chút, nhìn một chút đối phương đến cùng là loại nào ý đổ đến. Nhạc Ninh gặp qua Âu Dương Đại trưởng Lão, gặp qua Hỗn Nguyên Thượng Nhân, gặp qua Huệ Môn Chủ. Ba vị đạo hữu đại giá Quang Lâm cái này cực bắc vắng vẻ chi địa, thực tế không tưởng được. Nhạc mỗ không có từ xa tiếp đón, mong rằng ba vị đạo hữu thứ tội nhạc ninh ôm quyền thở dài, khách khí nói. Như đặt vào ngày thường, vô luận là hốn nguyên thượng nhân hay là huệ thiên hào, độc thân đều đủ để để nhạc ninh treo lên 12 phân tinh thần tới tiếp đãi Bây giờ có Âu Dương Minh Nguyệt tại, hai vị này uy chấn một phương đại tu sĩ, mờ mờ ảo ảo biến thành tùy tùng tùy tùng. Cũng đủ ủy khuất, lại không biết ba vị đạo hữu đường xa mà đến, có gì muốn làm. Nhưng có nhạc mỗ hiệu lực chỗ, nhạc ninh hữu tâm muốn giảng vài câu khách khí, cái này trong mật thất, lại ngay cả cái bàn bàn trà đều không có, ngồi đều không chỗ ngồi, dứt khoát đem những này khách sáo đều miễn, gọn gàng dứt khoát hỏi, nhưng trong lòng cũng không khỏi có mấy phân hiếu kỳ. Hạo Thiên Tông cùng huyền âm giáo phân thuộc chính ma hai đại trận doanh, mặc dù không có cái gì không thể giải thù hật, ngày bình thường nhưng cũng không có chút nào vãng lai, Âu Dương Minh Nguyệt lấy đại trưởng lão Tri Tôn, bỗng nhiên vinh dự đón tiếp huyền âm bắc cực cung địa bàn, thật không biết phát sinh loại nào đại sự chẳng lẽ là bắc minh biển cả chỗ sâu thượng cổ cấm địa dị thường không gian ba động mà đến bất quá nhạc ninh lập tức phủ định mình cái này tưởng tượng nếu thật là vì bắc minh biển cả chỗ sâu thượng cổ cấm địa mà đến âu dương minh nguyệt cũng có thể quang minh chính đại đến thăm huyền âm bắc cực cung tổng đàn không cần thiết nghìn dạm xa xôi chạy đến bên này tùy thành nhỏ đến cùng mình nói đùa tu vi của mình cố nhiên không bằng âu dương minh nguyệt thâm hậu dù sao cũng là hậu kỳ đại tu sĩ bên trong một viên hay là huyền âm bắc cực cung đại trưởng lão thân phận địa vị đều đều tôn sùng, như không phải bất đắc dĩ, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không cần không phải phải đắc tội chính mình. Huệ Thiên Hào nhìn Âu Dương Minh Nguyệt một chút, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, Huệ Thiên Hào liền là hướng Nhạc Ninh vừa chắp tay, nói, không dối gạt Nhạc Đạo Hiếu, ta cùng sáu người, muốn đi Hắc Huyên Chi Địa, mời Nhạc Đạo Hiếu giúp một chút Hắc Huyên Chi Địa. Nhạc Ninh sắc mặt, nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng hung lệ chi sắc. Huệ môn chủ cái này là ý gì? ta huyền âm giáo cùng hắc huyền chi địa, thế nhưng là cũng vô lui tới. Một lời chưa tất, nhạc ninh liền ngậm miệng lại, bởi vì hắn tại Âu Dương Minh Nguyệt, hỗn nguyên thượng nhân cùng Huệ Thiên Hào trên mặt đồng thời đọc được trào phúng cùng khinh thường chi ý. Huệ Thiên Hào chậm rãi nói, nhạc đạo hiểu, đã chúng ta tìm đến nơi này, chuyện này, liền nhất định phải phiền phức nhạc đạo hiểu giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Chúng ta cũng biết, Trần Vũ nước bên kia, học huyền tiếp dẫn chỗ đã triệt để phế bỏ, nhưng huyền âm giáo bên này lại vẫn tồn tại nơi này là huyền âm nước địa bàn nhạc đạo hữu hẳn là có thể giúp được chúng ta chuyện này a à. không đợi nhạc ninh mở miệng huệ thiên hào lại không chậm không nhanh bổ sung vài câu nếu như huệ nào đó không có nhớ lầm nhạc đạo hữu cũng không phải là huyền âm bắc cực cung xuất thân mà là nửa đường gia nhập huyền âm giáo tại gia nhập huyền âm giáo trước đó nhạc đạo hữu thế nhưng là cực bắc chi địa danh nhân nhạc ninh một gương mặt lập tức trở nên xanh xám huệ thiên hào lời nói này lại là trực tiếp đâm chúng nỗi đau của hắn. Huyền âm bắc cực cung cố nhiên hữu đạo thống của mình, nhưng toàn bộ huyền âm giáo lại không phải một môn một phái truyền thừa, mà là quảng nạp tứ hải hào kiệt chi sĩ. Vì như thế, huyền âm giáo mới có thể đưa thân ma đạo 10 đại tông môn hàng ngũ, thật giống như bách hùng bang đồng giảng, mấy vị nguyên anh tu sĩ đều đến từ khác biệt tông môn. Nhưng nhạc ninh tại gia nhập huyền âm giáo trước đó, xác thực từng là cực bắc chi địa đại danh đỉnh đỉnh ma đạo kiêu hùng, nghe đồn rằng hắn cùng hắc huyên có thiên ti vạn lũ liên hệ, Âu Dương Minh Nguyệt nguyên bản không có ý định đắc tội huyền âm giáo, bất kể nói thế nào, cũng tại ma đạo 10 đại tông môn bên trong chiếm cứ lấy một chỗ cắm rùi tại, này mới khiến Huệ Thiên Hào cùng mang thành long đi trước chân vũ nước. Nếu như có thể từ động vật biển thợ săn chỗ đạt được hắc Uyên chi địa cửa vào chuẩn xác địa điểm, kia là không còn gì tốt hơn. Ai ngờ tại chân vũ nước không thu hoạch được gì, lúc này mới chạy đến huyền âm giáo địa bàn đi lên. Đã nghe đồn rằng, cùng hắc Uyên có quan hệ mật thiết nhạc ninh ngay tại Cáp Duy Thành, kia liền không có gì để nói nhiều, trực tiếp tìm tới hắn là được. Nhạc đạo hữu, chúng ta thời gian rất gấp bách, nhất định phải nhanh tiến vào hắc huyên, người an bài một chút đi Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, âm điệu bình tĩnh, ngữ khí lại là chém đinh chặt sắt, không có chút nào lượn vòng chỗ trống, trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Lòng đầu đà tại các suy thành động vật biển săn người bên trong 10 điểm nổi danh. Người này theo nói xuất thân tại Nam Dương Kim Cương Môn, là chính tông nhất chính đạo truyền thừa. Kim cương môn càng là tại chính đạo 10 đại tông môn bên trong liệt tên, trong môn cao tăng lần thụ kính trọng, tại thiên nam chi địa, là lãnh thủ quần luân siêu cấp đại tông môn, thanh thế cực thịnh. Kim cương thiền chùa danh xưng Nam Châu đại lục ba chùa miếu lớn một trong, uy chấn thiên nam mấy ngàn năm. Nhưng tất cả những thứ này, đều cùng lỏng đầu đà không có có liên quan gì. Người này hung tàn thị sát, dù coi như tại kiệt ngạo bất tuần động vật biển săn người bên trong, cũng là có tiếng. Trừ cái đó ra, lỏng đầu đà rượu ngon háo sắc, cùng hắn hung tàn đồng dạng nổi danh. Cho nên liền có người suy đoán, lỏng đầu đà nhưng thật ra là kim cương môn khí đồ, thậm chí có thể là khi sư diệt tổ phản đồ, tại thiên nam không ở lại được, lúc này mới ngàn tỷ bên trong xa xôi, xuyên qua toàn bộ nam châu đại lục, từ cực nam chạy đến cực bắc chi địa, trốn ở cái này vắng vẻ vô so bờ biển thành nhỏ, làm một cái đầu đừng ở dây lưng quần bên trên động vật biển thợ săn. Sau đó dùng rượu ngon sắc đẹp đến gây tê mình, cứ như vậy mơ hồ này cuối đời. Chân tướng sự tình đến cùng phải hay không dạng này, không thể nào chứng thực, cũng không có người đi cầu chứng. Có kia sen vào chuyện bao đồng công phu, còn không bằng ra biển đi nhiều săn giết một đầu động vật biển. Bởi vì trên biển đi săn cần, động vật biển thợ săn bình thường đều là thành quần kết đội, hình thành từng cái tiểu đoàn thể. Dạng này chẳng những có thể lấy gia tăng đi săn thu hoạch, hệ số an toàn cũng càng cao chút. Bắc Minh biển cả động vật biển nhiều, cấp bậc chi cao, xa không phải các nội hải nội hồ dòng sông có thể so sánh động vật biển thợ săn không cẩn thận bị động vật biển đoàn diệt ví dụ, nhiều vô số kể. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, lỏng đầu đà nhưng Thủy chung đều là một người cô đơn, từ không cùng người ta kết bạn mà đi. Xét thấy tu vi của người này cực cao, làm người lại cực kỳ hung tàn thị sát, hắn không chủ động đưa ra cùng người kết giao bằng hiếu, người khác bình thường cũng không dám đi trêu chọc hắn. Dạng này người, người một khi trêu chọc phải, trừ phi lúc ấy liền đem hắn xử lý, nếu không chính là cái phiền phức rất lớn, hắn sẽ trở thành người cả một đời ác mộng. Bất quá, lòng đầu đà nhưng cũng là tất cả động vật biển săn người bên trong thu hoạch nhiều nhất một vị. Hắn mỗi cách một đoạn thời gian, liền đơn thương độc mã xâm nhập biển cả chỗ sâu, cũng không biết hắn có cái gì tuyệt chiêu, tổng là có thể thắng lợi trở về. Sau đó ở trong thành bán ra bộ phân động vật biển vật liệu, liền là bắt đầu cuồng hoan. Rượu ngon, sắc đẹp là hắn yêu nhất, bình thường rượu ngon mỹ nữ, lòng đầu đà là quả quyết chướng mắt. Hắn tầm mắt cực cao rượu muốn năm xưa rượu ngon, mỹ nữ lại muốn nhất kiều nộn tiểu cô nương, mà lại nếu là nữ tu, không thể phàm là tục nữ tử. Tại Cáp suy thành, chỉ cần ngươi xuất ra nổi linh thạch. Cái dạng gì hưởng thụ đều có thể đạt được, nhưng lần này, lòng đầu đã biểu hiện có chút ngoài ý muốn. Mấy tháng trước đó, hắn giống thường ngày một mình ra biển, hai ngày trước chạy về Cáp Duy Thành. Chuyện thứ nhất không phải tìm quen thuộc cửa hàng bán ra động vật biển vật liệu, mà là trực tiếp xông tiến vào tủ lâu. Cũng không gọi Mỹ nữ làm bạn, chỉ có một người tránh trong phòng uống rượu, quát một tiếng chính là hai ngày, đến bây giờ đều còn tại uống vào. Ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, cùng hắn rất quen từ lâu lão bản đã từng cả gan vào cửa đi hỏi thăm qua. Kết quả kém chút bị cái này huyết hồng hai mắt đầu đà một trường cho giết. Trường quỹ dọa đến lộn nhào chạy, lại không có người dám tới gần kia gian phòng ốc. Tử bảo đưa rượu đều là nhẹ nhẹ đặt ở cổng, xoay người chạy. Nếu là bị cái này ác đầu đà một trường giết, không ai có thể vì hắn chủ trì công đạo, chết chết vô ích. Ngay tại cả một tử lâu đều lòng người bàng hoàng, ai cũng không dám thở mạnh một cái thời điểm, nhạc ninh liền xuất hiện, bồi theo Âu Dương Minh Nguyệt bọn người cùng đi. Vừa nhìn thấy vui đại trưởng lão, tử lâu trưởng quỹ lập tức tè ra quần, liên tục không ngừng đi chậm chậm tiến lên, xá dài tới đất, đầu kém chút đụng phải sàn nhà, run giọng kêu lên, đại trưởng lão. Tại các suy thành, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người lễ nhượng nhạc ninh phía trước, để tránh huyên náo dư luận xôn xao. Nhạc Ninh khoát tay chặn lại, liền đem trưởng quỹ phật qua một bên, sắc mặt âm trầm nói đến cũng không trách vui đại trưởng lão tâm tình không tốt. Từ hắn đảm nhiệm huyền âm bắc cực cung đại trưởng lão còn chưa hề nhận qua cái này cùng uất khí, chỉ bất quá hắn từ mật thất ra nhìn thấy mang trưởng quỹ thiên diệu tiên tử cùng tiêu phàm về sau trong lòng cuối cùng một tia vẻ may mắn cũng tiêu trừ phải không còn một mảnh đối mặt năm tên cùng giai đại tu sĩ cộng thêm một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Vui đại trưởng lão coi như tự tin đi nữa, cũng biết hôm nay Trừ Ngoan Ngoãn phối hợp, lại không có thứ hai con đường có thể đi. Người khác có lẽ sẽ còn cố kỵ hắn Huyền Âm Bắc Cực cung đại trưởng lão thân phận, Âu Dương Minh Nguyệt là tuyệt sẽ không có chút cố kỵ. Hắn muốn thật sự không xứng hợp, Âu Dương Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ giáo huấn hắn. Trưởng Quý An liên lụy, một câu lời cũng không dám nhiều lời, cúm núm tránh thoát một bên, mắt thấy Nhạc Ninh dẫn Âu Dương Minh Nguyệt hỗn nguyên thượng nhân cùng Huệ Thiên hào hướng lỏng đầu đà chỗ gian phòng đi đến, trong lúc nhất thời, trong đầu có chút hoảng hốt. Đơn thuần bằng khí thức phán đoán, lớn trường lão sau lưng hai nam một nữ, đều chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi cảnh giới, gần giống như hắn, nhưng cảm giác bên trên, làm sao liền gây nên đâu. Để hắn luôn cảm thấy hãi hùng khiếp vía, lòng đầu đà phản ứng, xa so trường quỹ tới kịch liệt. Nhạc ninh bọn người chưa đến gian phòng của hắn, bỗng nhiên kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn, Phía sau vách tường đã bị phá tan một cái động lớn, lòng đầu đà như là mũi tên, hướng từ lâu phía sau trên đường cái kích bắn đi, cách đó không xa chính là cửa thành, ngoài cửa thành chính là minh mông vô bờ bắc minh biển cả. Không thể nghi ngờ, lòng đầu đà cảm ứng được cực độ nguy hiểm. Đây là lâu dài ở trên biển săn giết yêu thú dưỡng thành trực giác, không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại cực kỳ chuẩn xác, quan trọng trước mắt rất có tác dụng, bao nhiêu lần đều trợ giúp lòng đầu đà trở về từ cõi chết nếu không có điểm này cảnh giác, 10 cái lỏng đầu đà cũng đã sớm chết vỉnh vỉnh. Dưới mắt mặc dù uống đến say không còn biết gì như ý, bản năng nhưng như cũ vẫn còn, không có ném. Chỉ bất quá lần này, lỏng đầu đà gặp phải, cũng không phải là động vật biển. Đánh vỡ vách tường nháy mắt, lỏng đầu đà liền phát giác được phía trước có người. Chỉ bất quá cái này điện quang thạch hỏa sát na, hắn cũng vô pháp phán đoán, kia là cái gì người. Lúc này, lỏng đầu đà hung hãn bản tính lộ rõ, lúc này một tiếng hét lên, mặc kệ 3721, một trường hướng về phía trước đánh ra. Đầu này đã có tiếp cận Nguyên Anh Trung kỳ đại thành cảnh giới, lâu dài một người xâm nhập biển cả bắt giết động vật biển, chân thực sức chiến đấu xa tại bình thường cùng giai tu sĩ phía trên, một trường này toàn lực đánh ra, dù coi như là hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không muốn thẳng anh kỳ phong. Lòng đầu đã mục đích không phải đả thương người, mà là cướp đường đào tẩu. Sau đó, lòng đầu đã liền nghe tới một loại quen thuộc ô ô âm thanh đây là không khí tại trong phạm vi nhỏ cao tốc lưu động phát ra thanh âm gian ngoài truyền ngôn không sai lỏng đầu đà là kim cương môn truyền nhân chính tông đại lực kim cương quyết tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới kim cương môn đại lực kim cương trưởng cùng tây phương phục ma chùa kim cương phục ma thần thông cùng là phật môn hộ pháp thần thông cũng là nam châu đại lục tiếng tăm lừng lẫy khổ luyện công pháp luyện thể thuật thiên hạ nghe biết ở trên biển bắt giết động vật biển thời điểm lỏng đầu đà thích nhất chọn lựa chiến thuật chính là chém giết gần người Thường thường lấy nhục thân cường hoành chứ danh động vật biển, đa số còn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nghe đến thanh âm này, Lỏng Đầu đã biết mình lần này sai, sai rất không hợp thói thường. Ngăn ở hắn phía trước người này, tu vi đến cùng cao bao nhiêu, trong lúc nhất thời không rảnh phân biệt rõ ràng, nhưng chỉ nghe cái này tiếng xé gió, Lỏng Đầu đã liền rất rõ ràng, người này hoành luyện công phu tuyệt đối trên mình. Song phương căn bản cũng không tại một cái cấp bậc, chỉ tiếc lúc này, nói cái gì đều muộn lòng đầu đà cả người đều hướng về đối phương đụng đem quá khứ biến chiêu là vô luận như thế nào cũng không kịp oanh song trưởng tương giao lòng đầu đà một tiếng hét thảm lại lại bay trở về người còn tại giữa không trung toàn thân xương cốt liền đều tại cả cạc rung động phảng phất muốn đứt thành từng khúc cách đó không xa tiêu phàm chậm rãi đưa bàn tay thu hồi lại thần sắc trên mặt chấn định như hằng không có chút nào gợn sóng đâm nghiêng bên trong mang trưởng quỹ nhìn xem hắn trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng chấn kinh chi sắc. Tiêu phàm vừa rồi kia một cái xuất thủ, uy lực mạnh, tuyệt đối đã không tại hắn vị này hậu kỳ đại tu sĩ phía dưới, mặc dù mang trưởng quỹ bản thân cũng không tinh thông luyện thể thuật, đối hoành luyện công phu không có quá nhiều hứng thú, nhưng thân là kéo dài trời sinh thánh linh huyết mạch nửa người hậu duệ, mang trưởng quỹ nhục thân vốn là xa so bình thường cùng giai nhân loại tu sĩ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nói cách khác, tiêu phàm mặc dù chỉ có chung kỳ cảnh giới, nhưng ít ra tại luyện thể thuật phương diện này, đã đủ để cùng hậu kỳ đại tu sĩ sánh vai cùng đây là rất làm cho người khác khiếp sợ bởi vì mọi người đều biết nguyên anh trung kỳ cùng nguyên anh hậu kỳ ở giữa khác biệt lớn nhất là khó khăn nhất bước qua một đạo khảm trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ trong kim đan kỳ cùng hậu kỳ chi ở giữa tranh lệch đều không có rõ ràng như vậy tiêu phàm còn tại trong kim đan kỳ cảnh giới lúc liền đã có thể đối đầu kim đan hậu kỳ tu sĩ không rơi vào thế hạ phong thậm chí còn có thể diệt sát cũng lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi diệt sát qua trung kỳ tu sĩ nhưng đối mặt hậu kỳ đại tu sĩ tự biết vẫn rất có tranh lệch. Bất quá tại kiến thức tiêu phàm vừa rồi xuất thủ về sau, mang trưởng quỹ đã ở trong lòng âm thầm làm một cái quyết định, đó chính là nếu như ngày sau vạn nhất muốn cùng tiêu phàm giao thủ, quyết không thể để hắn lấn đến bên cạnh mình trong vòng một trường. Cùng người này cận thân bác đấu, mang trưởng quỹ cảm thấy không có chút nào phần thắng. Lòng đầu đà trùng điệp ngã lại loạn thành một bầy gian phòng, trùng điệp quẳng xuống đất, miệng hơi mở, hoa phun ra một ngụm máu tươi, bởi vì liên tục hai ngày uống rượu mà đỏ bừng lên sắc mặt đảo mắt liền biến thành tái nhợt nhan sắc bốn người cứ như vậy đứng tại cách đó không xa từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn ai cũng không nói lời nào cũng không có muốn xuất thủ đem hắn nâng đỡ y tứ Lòng đầu đà không tiếp tục chạy chậm rãi ngồi dậy cứ như vậy ngồi tại đầy đất vò rượu mảnh vỡ bên trong trùng điệp gắt một cái phun ra miệng đầy bọt máu hung tợn kêu lên muốn ta làm cái gì nói thẳng đừng quanh co lòng vòng lúc này mới ngẩng đầu lên mở ra một đôi quái nhãn không hề lo lắng bắt đầu đánh giá người khi hắn nhìn thấy nhạc ninh thời điểm chỉ là hư lạnh một tiếng mảy may cũng không cho vị này huyền âm giáo đại trưởng lão mặt mũi lập tức ánh mắt lại tại hỗn nguyên thượng nhân cùng huệ thiên hào trên mặt đảo qua khóe miệng cong lên cũng lộ ra rất không quan tâm thần sắc cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào âu dương minh nguyệt trên mặt một đôi đỏ bừng quái nhãn bỗng nhiên co rút lại một chút chẳng hề để ý thần sắc lập tức thu liếm chậm rãi đứng lên hướng Âu Dương Minh Nguyệt có chút không người một chút, cả người bỗng nhiên liền trở nên trung thực. Tùng Đạo Hiếu, chúng ta muốn đi Hắc Nguyên Chi Địa, mời Tùng Đạo Hiếu tạo thuận lợi Huệ Thiên Hào vừa cười vừa nói. Nguyên bản trở nên cực kỳ trung thực quy củ lỏng đầu đà, bỗng nhiên giống như là bị châm nhói một cái, toàn thân chấn động, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, cười khổ nói, đi không được Tùng Đạo Hiếu lời này có chút nghĩ một đằng nói một nẻo a. À. Huệ Thiên Hào sắc mặt chìm xuống dưới, có chút không vui. Đã nhạc ninh tự mình dẫn đường, nuôi lớn băng đến nơi đây tìm cái này lòng đầu đà liền quả quyết không có sai cái này lòng đầu đà hẳn là hắc uyên tiếp dẫn người khó trách người này nhất quán độc lai độc vãng không cùng bất luận kẻ nào liên thủ ra biển mà lại mỗi lần đều có thể có đại thu hoạch đều nói chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo người này đối mặt bốn tên hậu kỳ đại tu sĩ lại còn dám nói lời như vậy lòng đầu đà cười khổ một tiếng nói hắc uyên cửa ra vào ta xác thực biết ở nơi nào nhưng chưa vị tới muộn nếu như sớm đến mấy tháng, kia liền không có vấn đề, hiện tại có vấn đề gì? Âu Dương Minh Nguyệt tự mình mở miệng hỏi, Hải Triều Biển cả Triều lỏng đầu đã nói, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ sợ hãi. Nhạc Ninh sắc mặt cũng hơi đổi, trở nên ngưng trọng lên, chậm rãi nói, đại trưởng lão, Biển cả Triều là Viễn Dương Biển cả đặc hữu một loại thiên địa chi uy. Nghe nói tứ hải đều có, nó dư mấy chỗ biển cả hải triều, ta chưa từng thấy qua, nhưng Bắc Minh biển cả biển cả triều, tại hạ lại là thấy tận mắt loại này thiên địa chịu uy, tuyệt không phải sức người có khả năng ngăn cản. Bao năm qua đến, không biết có bao nhiêu động vật biển thợ săn vẫn lạc tại hải triều bên trong lỏng đầu đà liên tục gật đầu, nói, chính là như vậy, hải triều xuất hiện thời gian, địa điểm đều là không cố định, ai cũng không biết lúc nào, ở nơi nào sẽ hình thành biển cả triều. Ta lần trước ra biển, liền vừa vận đụng phải biển cả triều, kém chút liền về không được. Hắc Uyên cửa ra vào, rất không khéo vừa lúc đang biển cả chiều ở trung tâm. Cho nên, xin thứ cho tại hạ không thể tòng mệnh. Đoán được Âu Dương Minh Nguyệt thân phận về sau, lại kiệt ngạo bất tuần ra hỏa, cũng trở nên thành thật. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, dù coi như hải triều rất đáng sợ. Kia dưới nước chỗ sâu, luôn luôn bình tĩnh như thế thưởng thức. Lòng đầu đà lắc đầu liên tục, nói, đại trưởng lão, sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu như phổ thông hải triều, cũng là thôi, cái này biển cả triều uy lực, thực tế không thể coi thường. Dù coi như tại dưới nước mấy ngàn trượng chỗ sâu, cũng trải rộng các loại vòng xoáy, hung hiểm chỗ, mảy may cũng không so trên mặt biển biển cả chiều kém. Mà lại lần này hải chiều phát sinh ở Bắc Minh biển cả chỗ sâu, tiếp cận ma quỷ biển địa phương, dưới nước mấy ngàn trượng chỗ sâu cường đại động vật biển. Nhiều vô số kể, dù coi như là chư vị cùng nhau quá khứ, chỉ sợ cũng tràn ngập gian nguy. Ma quỷ biển, nhạc ninh giật nảy mình, thế nào, dưới mắt cửa vào đã chuyển tới ma quỷ biển rồi. Hỗn nguyên thượng nhân nhịn không được hỏi, nhạc đạo hữu cái gọi là ma quỷ biển là cái gì chỗ? Hắn ở xa nhạc Tây vắng vẻ chi địa, đối viễn dương biển cả tình hình, biết không nhiều. Nhạc Ninh lắc đầu, nói, ma quỷ biển xem như Bắc minh biển cả 30 triệu bên trong trong vòng, nguy hiểm nhất thủy vực. Nơi đó dưới nước ám lưu đông đảo, thâm bất khả chắc, cất giấu đếm không hết cường đại động vật biển, hóa hình trung hậu kỳ không phải số ít. Có người thậm chí nói, Bắc minh biển cả nguy hiểm nhất liền là ma quỷ biển khi nhưng cái này ai cũng không có cách nào nghiệm chứng, bởi vì Bắc Minh Biển cả thực tế quá mênh mông, cho tới nay cũng chưa từng từng có Bắc Minh Biển cả hải vực toàn bộ bản đồ. Ma quỷ biển phía Bắc vẫn như cũng là mênh mông vô bờ mênh mông thủy vực, tựa hồ mãi mãi cũng không có cuối cùng. Thậm chí, mấy vạn năm trước trận kia dính đến mấy cái giao diện khoáng thế đại chiến, thất dạ giới, quyền ta giới cùng ngoại giới tu sĩ đại quân thông qua không gian thông đạo đi tới toa ma giới, từ Bắc Minh trong biển rộng trùng sát mà ra, phía Bắc Minh Biển cả chỗ sâu làm cơ sở địa, cũng chưa từng từng điều tra toàn bộ Bắc Minh Biển cả đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ma quỷ biển, cơ hồ liền là nhân loại tu sĩ vòng cấm. Đúng vậy, may mà ta xem thời cơ phải nhanh, không có bị hải chiều cuốn vào, không phải, nơi nào còn có thể nơi này cùng chư vị nói chuyện. Nhắc lên biển cả chiều, cái này kiệt ngạo bất tuần ác đầu đà, hoặc huyền tiếp dẫn xứ người, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Hỗn nguyên thượng nhân song mi nhào lên, nghĩ nghĩ, hỏi, cái này hải triều khu vực là cố định sao? Sẽ kéo dài thời gian bao nhiêu, nếu là chỉ tiếp tục một hai tháng lời nói, vậy liền căn bản không thành vấn đề. Lòng đầu đà lắc đầu đáp, cái này nhưng khó mà nói chắc được, biển cả chiều có khi tiếp tục hai ba tháng, dài, tiếp tục nhiều năm nói đến đây, lòng đầu đà dừng một chút, có chút tò mò hỏi, mấy vị đạo hữu muốn đi Hắc Uyên chi địa làm cái gì? Hắc Uyên là nổi danh nhất ngoài vòng pháp luật chi địa, các loại cùng hung cực ác người tránh né đuổi bắt địa phương, trước mắt mấy vị này, thấy thế nào đều không giống như là muốn tránh né đuổi bắt. Âu Dương Minh Nguyệt Thân là hạo thiên tông đại trưởng lão, ai dám đuổi bắt nàng. Hỗn nguyên thượng nhân cười không đáp, Âu Dương Minh Nguyệt lại từ tốn nói, chúng ta muốn đi tìm một người tìm người. Tìm ai, lòng đầu đà kỳ quái hơn, không phải là muốn đi hắc huyên đuổi bắt cái nào đạo tặc. Dạng này sự tình, mấy trăm năm qua, nhưng rốt cuộc không ai làm qua. Ứng linh trạch thần toán tử, người tại hắc huyên gặp qua người này a à. Âu Dương Minh Nguyệt ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng nhìn về phía lòng đầu đà trong đôi mắt, lại hiện lên một vòng cực kỳ sắc bén thần sắc. Lòng đầu đà không khỏi nuốt ngụm nước miếng, nói, không dối gạt đại trưởng lão nói, ta xác thực nghe nói qua vị này ứng đạo hữu đại danh, nhưng nhưng chưa từng thấy qua hắn. Cũng không biết hắn có phải là tại Hắc Uyên bên trong. Mấy vị không biết Hắc Uyên tình hình, nơi đó là tuyệt đối cấm chỉ nghe ngóng những người khác tin tức. Nếu không, rất dễ dàng rước hỏa vào thân Hắc Uyên đến cùng là một chỗ cái dạng gì chỗ. Huệ Thiên Hào cắm miệng hỏi, cũng có mấy phân hiếu kỳ. Không biết lòng đầu Đà lập tức đáp, không biết, các hạ không phải Hắc Uyên tiếp dẫn sứ người A. Tại hạ cố nhiên vì Hắc Uyên lãnh chúa làm việc, nhưng lại chưa bao giờ chân chính từng tiến vào Hắc Uyên. Muốn chân chính tiến vào Hắc Uyên, nhất định phải có đặc chế Hắc Uyên lệnh bài. Không dối gạt chư vị nói, coi như không có biển cả chiều, ta cũng không có cách nào đem các ngươi đều lính tiến vào Hắc Uyên đi trên người ta căn bản cũng không có nhiều như vậy lệnh bài lúc này, lỏng đầu đà sớm đã cảm ứng được mang thành long, thiên diệu tiên tử cùng tiêu phàm tồn tại. Hắc huyên chi địa đã thần bí như vậy khó lường, chỉ là một tên tiếp dẫn xứ người trên thân, tự nhiên cũng không có khả năng một lần tính mang theo sáu cái lệnh bài, này cũng chính hợp tình hợp lý. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần đem chúng ta đưa đến Hắc huyên chân chính cửa vào là được. Tiến vào không tiến vào được, đó chính là chúng ta sự tình, không có quan hệ gì với người Âu Dương Minh Nguyệt trầm chậm, chậm nói, ngữ khí kiên quyết. Lòng đầu đà nở nụ cười khổ, đại trưởng lão, tại hạ đã nói, có biển cả chiều. Ta không cách nào đem chư vị đưa đến cửa vào đi các hạ chỉ sợ không có lựa chọn khác Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, âm điệu băng lãnh. Lòng đầu đà sắc mặt, nháy mắt biến thành màu trắng bệch, không chịu được nhìn nhạc ninh một chút. Nhạc ninh trầm ngâm nói, đại trưởng lão, tùng đạo hữu lời nói thật là sự thật, mà quỷ biển phụ cận hung hiểm dị thường, tăng thêm còn có biển cả chiều. Chỉ sợ còn không có tiếp cận cái kia cửa vào, liền đã muốn hao tổn tận tâm huyết Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, ngay cả một chữ đều không nói thêm lời. Lòng đầu đà tâm liền chìm xuống dưới, một mực chìm xuống dưới, sâu không thấy đáy. Như là Âu Dương Minh Nguyệt lời nói, hắn là thật không có lựa chọn khác, bất quá, hắn hay là chống lấy can đảm nói, đại trưởng lão, dựa theo hắc huyên quy tắc, chư vị muốn đi vào hắc huyên chi địa. Nhất định phải trước giao nạp một bút phí tổn, không đợi âu dương minh nguyệt mở miệng huệ thiên hào liền cười nói tùng đạo hữu nghĩ nhiều chúng ta không phải muốn đi hắc uyên tị nạn chỉ là đến đó tìm người đi dạo một vòng liền đi cùng những người khác tự nhiên có chỗ khác biệt nếu như mắc hơn cảm thấy dạng này thật rất hỏng quy củ mời hắn trực tiếp tới tìm chúng ta là được sẽ không liên lụy đến đạo hữu lỏng đầu đà cũng chỉ là kiểu nói này cũng không có ôm cái gì trông cậy vào nghe huệ thiên hào lời nói lúc này ngậm miệng lại nói nhiều một câu chính là tự dước lấy nhục sau một lát âu dương minh nguyệt hỗn nguyên thượng nhân huệ thiên hào cùng lỏng đầu đà từ gian phòng to lớn lỗ rách bên trong chậm rãi đi ra cũng không có đem lỏng đầu đà kẹp ở giữa kia là phàm tục thế giới công sai bắt nhân tài dùng thủ đoạn tại nhiều như vậy đại tu sĩ mí mắt dưới mặt đất lỏng đầu đà rất rõ ràng mình căn bản cũng không có đào tẩu bất cứ cơ hội nào hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện trời xanh ma quỷ hải khu vực phụ cận biển cả chiều đã qua tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử sóng vai đứng tại cách đó không xa âu dương minh nguyệt ánh mắt rơi vào tiêu phàm trên mặt đột nhiên hỏi vừa rồi một kích kia là vô cực môn luyện thể thuật a rất hiển nhiên nàng mặc dù đứng trong phòng đối ngoại bên cạnh phát sinh một lần kia trong khoảng điện quang hỏa thạch giao thủ lại rõ như lòng bàn tay vâng tiêu phàm trả lời cực kỳ giản lược nói tóm tắt không đúng ta nghiên cứu qua vô cực môn điển tịch không có bá đạo như vậy luyện thể thuật âu dương minh nguyệt không khách khí chút nào bác bỏ nói nàng biết tiêu phàm tu luyện qua yêu thú luyện thể thuật, mà lại tạo nghệ cực cao. Nhưng tiêu phàm vừa rồi một kích kia, đường hoàng chính đại, không mang mảy may tà khí, rất rõ ràng không phải yêu thú luyện thể thuật phát huy tác dụng. Tiêu phàm trầm mặc một chút, nói, đây là vô cực long tượng công. Bản môn long tượng tổ sư thân tự sáng chế đến công pháp luyện thể Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cầm, không tiếp tục hỏi. Huệ Thiên Hào trong mắt lại cực nhanh hiện lên một vòng lăng lệ chi sắc, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt, rất là bất thiện ngắn ngủi mấy năm ở giữa, tiêu phàm tu vi chính đang nhanh chóng tăng cường, mỗi nhìn thấy tiêu phàm một lần, thực lực của hắn tựa hồ liền so trước kia càng mạnh mẽ mấy phân. Chiếu dạng này tốc độ khủng khiếp phát triển tiếp, không bao lâu, cái này vô cực môn tiểu bối chỉ sợ liền có thể cùng hắn vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ sánh vai cùng. Chuyện như vậy, Huệ Thiên Hào tuyệt đối sẽ không cho phép nó phát sinh. Đợi khi tìm được thiên hương ngọc lộ ngày, chính là tiểu tử này cùng nữ nhân kia tử kỳ. Tiêu phàm, đem người kia chiếc phong vô tàu cao tốc lấy ra đi Âu Dương Minh Nguyệt lại nhàn nhạt phân phó một câu đối Tiêu Phàm hết thảy nàng tựa hồ mà biết rất nhấm Tiêu Phàm cũng không nói nhiều nhẹ gật đầu ống tay áo lắc một cái đem phong vô tàu cao tốc tế ra Bắc Minh Biển cả không so cái khác nội hải rộng lớn vô ngần từ nơi này tiến về ma quỷ biển đủ có mấy ngàn nghìn dặm xa nếu như không có truyền tống trận có thể dùng lời nói phi độn khoảng cách xa như vậy lại thâm hậu pháp lực cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ lúc này có thể sử dụng linh thạch thay thế, liền tuyệt không thể lung tung tiêu hao mình chân nguyên. Viễn dương trong biển rộng, nhưng mà cái gì hung hiểm tình hình đều sẽ phát sinh. Xa xa chân trời, một đạo màu đen ngấn nước, chính hướng bên này cuồn cuộn mà tới. Vang lên bên tai sấm rền cũng như tiếng gầm gừ, một đạo nhanh như thiểm điện lục sắc độn quang, ở giữa không trung bỗng nhiên ngừng lại, chính là đi cả ngày lẫn đêm chạy tới nơi này phong vũ tàu cao tốc. Lục quang lại lóe lên, phong vô tàu cao tốc thu vào, lộ ra bảy cái bóng người, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, từng cái song mi nhíu chặt, tiếp cận nơi xa chân trời kia lăn lộn gào thét sóng lớn. Tiêu phàm cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng thấy qua, khổng lồ như vậy sóng biển. Trực tiếp ngay cả đến trên trời, cùng trên trời cao mây đen, hòa làm một thể, hoàn toàn không phân rõ không phải sóng biển không phải mây đen. Lòng đầu đà trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, luôn miệng nói, đại trưởng lão, phía trước chính là biển cả chiều, chúng ta hay là tránh một chút đi, nếu như bị cuốn vào, vậy liền phiền phức lớn. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông vận làm đến cực hạn, cũng thấy không rõ lắm biển cả chiều bên trong tình hình, nhưng hải chiều bên trong lại rõ ràng truyền ra từng đợt không gian ba động. Này cũng cũng hợp tình hợp lý, nếu như không phải có không gian chi lực trộn lẫn trong đó, lại có thể nào nhấc lên dạng này thao thiên cự lãng. Quét ngang rộng lớn như vậy hải vực, đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là dưới mắt biểu hiện ra ngoài loại này không gian chi lực, tiêu phàm đủ để ứng đối. Bất quá, tại âu dương minh nguyệt huệ thiên hào bọn người trước mặt tiêu phàm cũng không muốn bại lộ càn khôn đỉnh bí mật dù sao một chuyến này đều từ âu dương minh nguyệt làm chủ lại nhìn nàng có gì diệu kế âu dương minh nguyệt lại quay đầu hướng hắn nhìn sang từ tốn nói tiêu phàm ý của ngươi như nào hướng đông tiêu phàm nhưng cũng không có từ chối thuận miệng đáp ra hai chữ ngay tại nhìn thấy biển cả chiều nháy mắt tiêu phàm đã chiếm bài học quẻ tượng chỉ dẫn hướng đông âu dương minh nguyệt ánh mắt lại nhìn phía hỗn nguyên thượng nhân hỗn nguyên thượng nhân nhẹ nhàng gật đầu, nói, đông phương vì các thế nhưng là, hiện tại hướng đông, rất nhanh liền sẽ nghênh tiếp hải triều. Lòng đầu đã nói, miệng đầy phát khổ, nếu như nói, sau so cùng một cái điên cuồng đại tu sĩ đồng hành càng hỏng bét lời nói, đó chính là và vài người điên cùng một chỗ đồng hành. Biết rõ hải triều hướng đông bên cạnh di động, bọn hắn còn muốn hướng đông đi, còn nói cái gì đông phương vì cát. Âu Dương Minh Nguyệt gật gật đầu, không nói thêm lời nào, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng đông phương bay đi. Mọi người lập tức đuổi theo, xa phương thiên tế kia ngập trời sóng lớn, cũng gấp nhanh hướng đông phương càn quét mà đi, như sấm sét tiếng gầm gừ càng ngày càng là vang dội, đinh tai nhức óc. Mà trong đó không gian ba động, cũng càng là kịch liệt, Tiêu Phàm song mi có chút nhào lên, cứ như vậy nhìn, tại biển cả chiều khu vực trung tâm, không gian chi lực đem càng thêm cường đại, nếu như không tá trợ càn khôn đỉnh, sợ là khó mà ngăn cản. Một đoàn người tốc độ bay cực nhanh, liền xem như tốc độ bay chậm nhất lỏng đầu đà, cũng xa tại bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ phía trên. Sau một lát, từng đợt như là man nghiêu chu lên thanh âm, truyền vào trong tai của mọi người. Dù coi như là trên mặt biển cuồng phong gào thét cùng mưa như chút nước mưa to, cũng khó có thể che giấu. Nghe vào, tựa hồ phi thường thống khổ, lòng đầu đà biến sắc, ánh mắt lóe lên lại là sợ hãi lại là thần sắc tham lam, kêu lên là bá rùa tại độ kiếp. Rất nhanh, mọi người liền xuyên thấu qua mưa như chút nước mưa to, nhìn thấy đầu kia độ kiếp bá rùa. Đó là chân chính cự quy, một hơn nửa người thấm ở trong nước, chỉ có giáp lưng cùng đầu lộ tại mặt nước. Xa xa nhìn lại, như là một tòa núi nhỏ cũng như, chừng hơn trăm trượng chi cự. Bá rùa hiển nhiên vẫn chưa lưu ý đến nhân loại tu sĩ đang áp sát, chính nâng lên đầu lâu to lớn, hướng lên bầu trời gầm thét. Đầu lâu bên trên thình lình mọc lên hai con màu đen sừng rồng, dài đến mấy trượng. Cái này cứ quy mọc ra một viên dao long đầu. Tiêu phàm bọn người mặc dù không phải động vật biển thợ săn, nhưng cũng tại cổ tịch bên trên có thấy quan bá rùa ghi chép. Bá rùa là bá dưới cùng cử quy hốn trùng hậu đại, mà bá giới lại tên cố sức, chính là thiên long chi tử, liệt tên tại rồng sinh chín con bên trong, cùng ly hôn là cùng bào huynh đệ. Trời sinh thân thể cực đại, lực lớn vô cùng, chỉ bất quá tận mắt nhìn đến cái này to lớn cự vật, cũng vẫn là ở trong lòng thầm khen không thôi. Thịnh danh chi hạ, quả nhiên vô hư, mọi người đều đều là kiến thức rộng rãi hạng người, nhìn thấy bá rùa thân thể cao lớn về sau, cũng chỉ là cảm thấy kinh ngạc, lập tức liền không để trong lòng, mang trưởng quỹ nhịn không được hỏi, cái này bá rùa khí tức không yếu, tựa hồ cùng không ít hóa hình chung kỳ động vật biển tương đương, thậm chí càng thêm cường đại mấy phân, lại không biết tại độ cái gì lôi kiếp. Từng đạo ngân sắc phích lịch, từ mưa như chút nước bão trong mưa ẩm vang đánh xuống, kia bá rùa cũng không có thúc đẩy bảo vật gì ứng đối, cứ như vậy ngạnh sinh sinh thừa nhận một lần lại một lần thiên lôi oanh kích, sức đầu mẻ chán, mình đầy thương tích, bất quá trên thân khí tức vẫn như cũ cường thịnh, tựa hồ còn chịu nổi. Lòng đầu đã nói, cái này bá rùa là thánh linh hậu duệ, thân chảy xuôi lấy cực kỳ thuần chính thiên long huyết mạch, cùng phổ thông động vật biển hóa hình lôi kiếp không lớn giống nhau. Một khi đỉnh qua lôi kiếp, hóa thành nhân hình, liền so bình thường hóa hình trung kỳ động vật biển còn cường đại hơn 3 phân. Tại Cáp suy Thành, cái này bá rùa chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ chân dị bảo, một đầu dạng này bá rùa vật liệu, đủ để bán đi giá trên trời. Xa xa so bình thường hóa hình chung kỳ động vật biển càng thêm đáng tiền. Hỗn Nguyên thượng nhân mỉm cười nói, bất quá dưới mắt, đầu này còn sống bá rùa xa xa so chết bá rùa muốn chân quý được nhiều mang trưởng quý cũng mỉm cười gật đầu, rất tán thành, thượng nhân nói cực phải. Cái này bá rùa chẳng những lực lớn vô cùng, mà lại hình thể cực đại, đủ mà đối kháng cuồng phong sóng lớn lỏng đầu đà không khỏi sướng sờ ngơ ngác một chút, kinh ngạc nói, hai vị ý tứ là muốn đem cái này bá rùa thu phục, coi như tỏa kỵ. Hỗn nguyên thượng nhân cười nói, đúng vậy, nếu không, quẻ tượng chỉ dẫn chúng ta tới này làm gì. Hắn cùng tiêu phàm hai người xem bói kết quả đều là hướng đông, quả nhiên là không sai. Lòng đầu đã nói, thế nhưng là, cái này bá rùa chính là thánh linh hậu duệ. Hết thảy loại này có thuần khiết thánh linh huyết mạch yêu thú, trừ phi từ lúc vừa ra đời liền bắt đầu thuần phục, không phải, một khi sau khi lớn lên, lại tưởng thu phục, kia là muôn vàn khó khăn. Hỗn Nguyên thượng nhân cười cười, nói: "Ai nói chúng ta muốn thu phục nó, chúng ta chỉ là muốn xin nó giúp một chút mà thôi." Phía Tây Hải triều sôi trào mãnh liệt, nhất trọng cao hơn nhất trọng sóng lớn, ngay tại cuồn cuộn mà đến, thương khung chi đỉnh thiên lôi, cũng càng ngày càng là gấp rút, bá rùa gầm rú thanh âm, càng là kinh thiên động địa, sen lẫn khó mà che giấu nôn nóng chi ý. Mặc dù cái này bá rùa có thuần chính thánh linh huyết mạch, cực kỳ cường đại, nhưng ngay tại độ kiếp, lại là nó là lúc yếu ớt nhất, nếu như tại lúc độ kiếp bị cuốn vào đến hải triều bên trong, chẳng những phí công nhọc sức, lập tức liền nguy hiểm đến tính mạng. Âu Dương Minh Nguyệt hướng tây bên cạnh mãnh liệt mà đến biển cả chiều nhìn một cái, lập tức nói, tiêu phàm, động thủ đi lời vừa nói ra, hỗn nguyên thượng nhân, Huệ Thiên Hào cùng mang trưởng quỹ không khỏi liếc nhau một cái, đều hơi kinh ngạc. Hiện đặt vào cái này rất nhiều hậu kỳ đại tu sĩ tại, cho dù ai cảnh giới đều tại tiêu phàm phía trên, Âu Dương Minh Nguyệt lại điểm danh để cái này vô cực môn tiểu bối xuất thủ, xác thực là ý gì chỉ có thiên diệu tiên tử trong lòng hiểu rõ, Âu Dương Minh Nguyệt đã từng tận mắt chứng kiến qua tiêu phàm lôi quang bảo tháp uy năng. Tiêu phàm cũng không chối từ, thân thể nhoáng một cái, như là mũi tên, xẹt qua hư không, nháy mắt liền tới bá rùa trên không. Bỗng nhiên bên trong nhìn thấy một tên nhân loại tu sĩ xuất hiện lên đỉnh đầu trên trời cao, bá rùa giật nảy cả mình, đèn lồng lớn hai mắt mở căng tròn, gắt gao tiếp cận tiêu phàm miểu nhỏ đến cực thân ảnh, một cỗ kinh người sát khí ngút trời mà lên, thẳng bước mà lên. Nhân loại, người đợi sao? Trong lúc nhất thời, bá rùa miệng nói tiếng người, bạo phẫn nổ quát. Nếu như không phải thiên lôi cuồn cuộn, lấy cái này bá rùa táo bạo vô so tính nết, sớm liền trực tiếp đánh, lại nơi nào sẽ cùng nhân loại tu sĩ nói nhảm. Đạo hữu không cần khẩn trương, tại hạ là đến giúp ngươi chống cự lôi tiếp tiêu phàm nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, dù bận vẫn ung dung đáp. Cái gì, cái này trả lời chắc chắn, lập tức để bá rùa nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại cái này nhân loại tu sĩ đến cùng đang dở trò quỷ gì. Về phần nói một mảnh hào tâm đến chợ mình độ lôi kiếp, bá rùa nửa điểm cũng không tin. Đang lúc bá rùa đang suy đoán tiêu phàm chân thực dụng ý lúc, bỗng nhiên trong hai mắt tinh quang chấp loạn, vội vã ngẩng đầu hướng nhìn bốn phía, mặt bên trên lập tức cực nhanh hiện lên một vòng nhân cách hóa ý sợ hãi. Không biết lúc nào, tại nó bốn phía, đã xuất hiện sáu tên nhân loại tu sĩ, trên thân khí thức đều đều khủng bố đến cực điểm, cảnh giới thấp nhất, cũng có được nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu vi. Bỗng nhiên ở giữa, bá rùa liền phát hiện mình đã hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Đối mặt nhiều như vậy nhân loại đỉnh tiêm cao thủ, một đầu ngay cả hóa hình lôi kiếp đều còn không có vượt qua động vật biển, tuyệt đối ngay cả nửa phân chạy chối chết cơ hội đều không có. Đúng lúc này, trên trời cao, ầm ầm nổ vang, một đạo xa so lúc trước lôi kiếp càng to lớn hơn được nhiều thiên lôi ầm vang mà xuống, khí thế hùng hổ hướng phía bá rùa đỉnh đầu bổ tới. Tiêu phàm mỉm cười, ống tay áo lắc một cái, kim sáng lóng lánh bên trong, như ý lôi quang tháp bắn ra, đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc hóa thành mấy trượng chi cự, toàn thân lôi lóng lánh, hướng về kia nói khí thế hùng hổ thiên lôi nghênh kích đi lên. Âm vang một tiếng, thiên lôi chính giữa lôi quang tháp đỉnh tháp cũng đang khẩn trương chờ đợi thiên lôi oanh đỉnh bá rồi nháy mắt mở to hai mắt nhìn, tựa hồ tuyệt không tin nhìn thấy một màn kia không gì không phá thiên lôi, lại bị như ý bảo tháp hút thu vào, ngay cả nửa điểm đều không có tiết lộ ra ngoài lôi quang tháp phảng phất là cái hang không đáy mặc kệ có bao nhiêu thiên lôi từ thương khung chi đỉnh cuồn cuộn đánh xuống đều có thể thong dong chứa đựng đạo hữu không cần kinh hoàng chúng ta cũng vô ác ý hỗn nguyên thượng nhân cao giọng nói chúng ta có việc muốn đi ma quỷ biển phụ cận hải vực làm phiền đạo hữu đưa chúng ta đoạn đường đến mục đích về sau tự sẽ làm cho đạo hữu rời đi cũng không ngăn trở đi ma quỷ biển ngươi đang nói đùa sao nơi đó hôm nay đã sớm bị hải triều bao trùm ai dám đi vào Bá rùa đầu tiên là trong lòng buông lỏng, bất quá miệng bên trong lại không chút khách khí. Hỗn nguyên thượng nhân cười ha ha một tiếng, nói, đạo hữu chỉ sợ không thể cử tuyệt lúc này, lôi quang tháp đã hút no bụng thiên lôi chi lực, một cái cự đại lôi cầu, tại lôi quang tháp dưới đáy dần dần hội tụ thành hình, chính chính treo tại bá quy đầu đỉnh mấy chục trượng không chung, một cỗ so thiên lôi chi lực còn muốn khí tức kinh khủng, cũng bộc phát ra, gây nên đàm phán, là tại song phương thực lực tương đương dưới tình hình mới có hỗn nguyên thượng nhân có thể thanh lời nói được khách khí như thế, đã coi như là rất cho cái này lão ô quy mặt mũi. Tại dưới tình hình như thế, bá rùa muốn sống sót, thật không có lựa chọn thứ hai. Một canh giờ sau, bá rùa to lớn giáp lưng phía trên, đứng vững bảy cái bóng người, một đầu đâm tiến vào ngập trời sóng lớn bên trong. Tại cái này như núi trong sóng dữ dù coi như là bá rùa hơn trăm triệu chi cự thân hình khổng lồ, cũng bất quá như cùng một mảnh phiêu linh lá rụng, một hồi bị sóng cả ném lên trên trời, một hồi lại ngã vào thâm cốc. Nhưng bá rùa thần sắc nhìn qua có chút nhẹ nhóm, Âu Dương Minh Nguyệt một nhóm bảy người cũng một mực đứng tại lưng của nó giáp phía trên, giống như dùng keo cường lực nước chăm chú dính chặt, không có dao động mảy may. Trong sóng giữ sóc này, tại bọn hắn mà nói, chỉ là bình thường mà thôi. Chân chính có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, là biển cả chiều bên trong trộn lẫn lấy không gian chi lực. Đầu này hóa hình bá rùa, đối vùng này hải vực hết sức quen thuộc, đồng thời đối không gian ba động có được một loại nào đó thần kỳ dự báo năng lực tổng là có thể kịp thời tránh đi biển cả chiều bên trong bỗng nhiên tuôn ra hiện ra không gian vặn vẹo cùng không gian ba động đương nhiên nó kia to lớn không gì so sánh được thân thể cũng lên rất trọng yếu tác dụng không có ngọn núi nhỏ này thân thể sớm cũng không biết bị sóng lớn đổ nhào bao nhiêu lần đừng nhìn bá rùa dáng người to lớn ở trong nước lại cực kỳ linh hoạt bổ sóng chạm biển tốc độ bay cực nhanh đứng tại bá mai rùa bên trên Đối Bắc Minh biển cả quen thuộc vô so lỏng đầu đà cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ không thôi. Dùng biện pháp như vậy xông tiến vào Hải Triều bên trong, thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Hắn dĩ vãng nếu là ở trong biển đụng phải hóa hình kỳ bá rùa, bình thường đều là có bao xa liền chạy bao xa, nào dám đi có ý đồ với nó. Thực tế Âu Dương Minh Nguyệt tầm bảo đoàn quá cường đại chút, bất quá Hải Triều bao trùm khu vực thực tế quá mức rộng rãi, dù coi như bá rùa ở trong nước tốc độ bay cực nhanh, muốn đến mục đích của bọn họ kia cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Càng đi hải chiều trung tâm đi, không gian chi lực liền càng lợi hại, thậm chí ngay cả bá rùa có nhiều lần kém chút né tránh không kịp. Bị cuốn vào, các vị đạo hiếu, tình hình không đúng, ta muốn từ dưới nước đi, dưới nước tình hình hơi an toàn chút. Bá rùa rốt cục mở miệng nói ra, tựa như như sấm rền ầm ầm rung động. Nói xong, không đợi Âu Dương Minh Nguyệt bọn người mở miệng. Liền là đầu to bãi xuống, hướng trong nước chui vào, thân thể to lớn tùy theo bao phủ ở trong nước biển vừa tiến vào dưới nước, quả nhiên còn lâu mới có được trên mặt nước như thế sóc này, nhưng từng cái vòng xoáy khổng lồ cuốn tới, luận đến an toàn, thực tế cũng không so trên mặt nước mạnh quá nhiều. Bá rùa thân thể cao lớn đúng vào lúc này thể hiện ra uy lực cường đại. Đối tại bình thường vòng xoáy, trên cơ bản không nhìn thẳng, trực tiếp từ đó xuyên qua, chỉ có gặp được những cái kia sen lẫn không gian chi lực cự hình vòng xoáy, bá rùa mới từ bên cạnh đi vòng qua. Bất quá bá rùa lặn chiều sâu cũng dần dần càng ngày càng sâu mấy ngày sau, liền đã chui vào hai ba ngàn trượng chỗ sâu. Âu Dương Minh Nguyệt, hỗn nguyên thượng nhân bình chân như vậy, Huệ Thiên Hào cùng mang trưởng quỹ. Thì đã không thể không mở ra hộ thể lồng ánh sáng, tại đen nhánh biển sâu. Sáng lên hào quang nhỏ yếu, tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử, nhưng như cũng vô thanh vô tức, tựa hồ đối với xung quanh cường đại thủy áp cũng không để trong lòng. Thiên diệu tiên tử vốn là chủ tu huyền băng thuộc tính thần thông, trời sinh huyền âm chi thể chính là đơn thuần tính thủy linh thể biến dị linh căn, tinh thông thủy độn thuật, cái này chiều sâu đối nàng mà nói, cũng không có áp lực quá lớn. Về phần tiêu phàm, sớm đã bên ngoài dưới áo phủ thêm vảy rồng giáp nội giáp, lấy ly dao thuộc ra hỗn hợp hắc phương nhện tơ nhện luyện chế mà thành, lúc ấy lực lão quái liền khoe khoang khoác lác, chỉ phải mặc lên cái này nội giáp, mặc kệ bao sâu viễn dương biển cả, đều có thể đi được. Bây giờ sự thật chứng minh, lực lão quái cũng không có khoác lác, cái này vảy rồng nội giáp, quả thật có cực kỳ cường đại tránh nước thần thông lòng đầu đà thần sắc cũng có chút nhẹ nhõm. Mặc dù hắn cùng tiêu phàm đồng dạng chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi, lại là hắc huyên chi địa tiếp dẫn xứ người, đồng thời còn là các suy thành nổi danh động vật biển thợ săn, người mang một loại nào đó tránh nước dị bảo hoặc là tu luyện có đặc biệt tránh nước thần thông, 10 điểm bình thường. Lại qua mấy ngày, bá rùa tại dưới nước tốc độ đi tới dần dần chậm lại xuống tới, lòng đầu đa trầm giọng nói, đã tiếp cận ma quỷ biển biên giới. Chỉ thấy mấy ngàn trượng sâu dưới nước, to lớn sơn mạch kéo dài không dứt, núi non chập trùng, địa hình cực kỳ hiểm trở, tựa như mê cung. Thỉnh thoảng có cao giai động vật biển từ sơn phong trong huyệt động nhô đầu ra, nhìn trộm bọn hắn, nhưng ở cảm nhận được đoàn người này khí thức cường đại về sau, đa số động vật biển đều vội vội vàng vàng rùa rụt trở về, lại không dám ló đầu. Động vật biển cố nhiên dũng mãnh, nhưng rõ ràng nhất chuyện chịu chết cũng là sẽ không làm. Thẳng đến nhóm lớn cánh cá mập xuất hiện, bọn này cánh cá mập hẹn có mấy trăm đầu nhiều, chiều cao 3-4 trượng, hai mắt tại đen nhánh đáy nước lục mang bắn ra bốn phía, như là quỷ như lửa, cực kỳ khiếp người. Tại Bắc Minh biển cả chỗ sâu, dạng này hình thể động vật biển, thật 10 điểm bình thường, thân hình so với chúng nó to lớn trong biển yêu thú, đếm không hết, 3.400 đầu số lượng, cũng không coi là nhiều. Một mực dũng cảm tiến tới bá rùa lại bỗng nhiên dừng lại thân thể, hoảng loạn kêu lên, không tốt, là cánh bảy cá mập. Ngữ điệu bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng vẻ sợ hãi. Không khỏi khiến người rất là ngạc nhiên cần biết cái này bá rùa đã bước vào hóa hình kỳ thực lực mạnh còn tại tầm thường hóa hình chung kỳ động vật biển phía trên nhất là thân thể bàng lớn như núi phong chỉ là cao vài trường cá mập tính được cái gì thế mà làm cho nó hãi nhiên thất sắc chính hướng bên này chen chúc mà đến bọn này động vật biển nhìn qua liền cùng trong biển bình thường cá mập không sai biệt lắm chỉ là mọc ra hai mảnh cực lớn vây ngực mở ra đến trường dài hai ba trường như là dài hai cánh khó trách gọi là cánh cá mập ngược lại là phi thường hình tượng Mỗi người đều từ bọn này cánh cá mập trên thân cảm nhận được một cỗ hung hãn ngang ngược khí tức, nhưng cũng chỉ thế thôi. Những này cá mập trên thân linh lực ba động cũng không mạnh mẽ, nhiều nhất cùng nhân loại kim đan kỳ tu sĩ cân bằng, đa số thậm chí còn chỉ tản mát ra tương đương với nhân loại trúc cơ kỳ tu sĩ linh áp. Tại một đám trong nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ trước mặt, dạng này mấy trăm đầu cánh cá mập, chẳng đáng là gì, nếu như bảy người toàn lực xuất thủ, cơ hồ chỉ cần vừa đối mặt, liền có thể đem bọn này cá mập giết đến tinh quang. Ai ngờ lỏng đầu đà cũng cùng bá rùa đồng dạng, mặt như màu đất, kêu to lên, mọi người cẩn thận, đây là trưởng thành cánh bầy cá mập. Những xúc sinh này không sợ pháp thuật công kích, đại đa số pháp bảo công kích, đối bọn chúng một chút tác dụng đều không có. Cái gì, không có khả năng, Huệ Thiên Hào cái thứ nhất không tin, trên mặt vẻ giữ tợn lóe lên, trong tay kim sắc lôi trùy hiển hiện, phích lịch một tiếng, một đạo thô to kim sắc hồ quang điện xẹt qua đen nhánh nước biển, hướng về phía trước tật bổ mà đi, hậu kỳ đại tu sĩ nén giận xuất thủ, một kích này chịu uy, có thể nghĩ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ầm ầm một tiếng, hồ quang điện chính chính đánh chúng dẫn đầu đầu kia cánh cá mập. Tương đối mà nói, đầu này cánh cá mập có chút không giống bình thường, chẳng những thân thể đặc biệt khổng lồ, so phổ thông cánh cá mập dài một trượng có dư, trong mắt lóng lánh huyết hồng quang mang, khí tức cực kỳ hung hãn. Trong chốc lát, mắt đỏ cánh cá mập bị kim sắc lôi điện bao phủ hoàn toàn. Đừng bảo là đầu này cánh cá mập chỉ có nhân loại tu sĩ kim đan linh áp tiêu chuẩn, dù coi như là nguyên anh tu sĩ, bị hạo nhật thần lôi chính diện đánh chúng, đó cũng là tuyệt đối gánh không được, không chết cũng bị thương. Nhưng mà, không cùng kim sắc lôi điện tiêu tán, hoắc suy một tiếng vang thật lớn, một viên to lớn đầu cá liền từ lôi điện bên trong vọt ra, chính là đầu kia mắt đỏ cánh cá mập, trên trán hiện ra một cái to bằng cái bát tô vết sẹo, da chóc thịt bong, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng cũng chỉ thế thôi, Huệ Thiên Hào không khỏi sửng sốt, hắn một kích này cứ việc còn không có sử xuất toàn lực, nhưng cũng đã phát huy ra 78 phần huy năng, vậy mà vẻn vẹn chỉ ở đầu này kim đan kỳ cánh cá mập trên trán oanh ra một chỗ vết thương da thịt. Quả thực lẽ nào lại như vậy, nhưng mà một kích này lại triệt để chọc giận đầu kia mắt đỏ cánh cá mập, mắt nhỏ bên trong hung quang bắn ra bốn phía, mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra miệng đầy cao thấp không đều trắng hiếu răng nanh, liền hướng bên này vội vàng xông đến mấy trăm đầu cánh cá mập cũng lập tức đi theo đánh tới, khí thế hùng hổ, tựa hồ không đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ liền quyết không bỏ qua. Đã trốn không thoát, liều mạng đi, lòng đầu đà trên mặt thần sắc kinh khủng bỗng nhiên thu liếm, lập tức trở nên cực kỳ dữ tợn, hung tợn kêu lên, cổ tay khẽ đảo, một thanh thật dài ô kim thiền trượng nổi lên, cái này thiền trượng đen kịt, nhìn qua nặng nề vô so. Cánh cá mập ở trong biển tốc độ bay cực nhanh, ở xa bá rùa phía trên. Bị cái này mấy trăm đầu cánh bảy cá mập để mắt tới, muốn chạy cũng khó khăn. Nghiến răng nghiến lợi lỏng đầu đà một lời chưa tất, bóng người trước mắt lóe lên, tiêu phàm đã hướng về phía trước bắn ra. Lúc này tiêu phàm, toàn thân bị một bộ lóng lánh kim thanh lưỡng sắc quang mang giáp trụ bao vây lấy, trong tay nghiêng nghiêng cầm một thanh đồng dạng lóng lánh kim thanh lưỡng sắc quang mang trường kiếm, như là mũi tên, thẳng đến đầu kia mắt đỏ cánh cá mập mà đi. Lỏng đầu đà lại không khỏi sướng sờ ngơ ngác một chút. Trên đường đi, tiêu phàm đều trầm mặc ít nói, thường thường ngày kế đều không nói một câu, nhìn qua 10 điểm nho nhã lịch sự, nhưng không ngờ lúc này hắn lại là người đầu tiên động thủ, mà lại là thẳng tiến lên, cùng cánh cá mập vật lột. Cùng lúc đó, tiêu phàm thân thể cũng tại tăng vọt, trong chốc lát, liền hóa thân thành hơn 10 trưởng cự nhân, uy phong lẫm liệt. Đầu lĩnh kia mắt đỏ cánh cá mập, thấy thế không sợ hãi chút nào, mở ra huyết bồn đại khẩu, liền hướng tiêu phàm cắn một cái đi. Tiêu phàm trong tay kim màu xanh dài kiếm nhất tránh, suy một tiếng vang nhỏ, máu tươi văng khắp nơi, một đạo thật dài lỗ hồng, Tại mắt đỏ cánh cá mập trên thân nổi bật mà ra, từ má trái một mực kéo đến vây đuôi chỗ, huyết dịch phun ra ngoài. A, à, Tiêu Phàm Miệng bên trong lại phát ra kinh ngạc thanh âm. Tại hắn trong dự tưởng, một kiếm này đủ để đem đầu này mắt đỏ cánh cá mập mổ thành hai. Ly dao bản mệnh vẩy rồng kiếm bên trong, dung nhập kim dao vương bản mệnh vảy rồng, sắc bén trình độ hơn xa trước kia, cái này cánh cá mập cố nhiên hung hãn, nhục thân cường hoành vô song, cũng quả quyết ngăn cản không nổi vẩy rồng kiếm nhất chảm chi uy ai ngờ một kiếm quá khứ vậy mà chỉ cắt ra một đạo vài tất sâu lỗ hồng tương đối cánh cá mập cao vài trượng thân hình khổng lồ mà nói cái này lỗ lớn nhiều nhất chính là cái bị thương ngoài da hoàn toàn không có thương tổn đến gân cốt đối cánh cá mập sức chiến đấu cơ hồ không có chút nào ảnh hưởng lại nguyên lai like tại vảy rồng kiếm cắt vào cánh cá mập thân thể trong nháy mắt đó tiêu phàm chỉ nghĩ đến trong tay trường kiếm bỗng nhiên trượt một chút liền cái này khẽ run lên kết quả cuối cùng liền cùng tiêu phàm lúc trước dự liệu một trời một vực nhưng lại không biết đây là trùng hợp hay là cánh cá mập bản thân liền có cao minh như vậy chém giết gần người kỹ năng. Ngay tại tiêu phàm kinh ngạc thời điểm, chỉ cảm thấy giữa hai chân đau xót, cũng đã bị kia nổi giận cự sa cắn một cái vào bên trái đùi. Cự sa hai mắt đỏ bừng, cái đuôi loạn dao, nhìn kia hung thần ác sát bộ dáng, quả muốn đem tiêu phàm đùi cắn một cái xuống tới, ăn như gió cuốn. Đúng lúc này, lại có mấy đầu cự sa từ phương hướng khác nhau, hướng tiêu phàm đánh tới. Audio điện tử võ tấn bền. Lấy tiêu phàm chém giết gần người kinh nghiệm chi phong phú, lập tức liền hiểu được, cái này cánh cá mập sở dĩ làm cho bá rùa cùng lỏng đầu đà đều sợ hãi dị thường, chính là bởi vì bọn chúng loại này đặc biệt thiên phú không sợ pháp thuật công kích, chém giết gần người lại có đặc biệt kỹ xảo. Vảy rồng kiếm nhất kiếm cắt, lại bị trượt ra, rất có điểm cùng loại võ thuật bên trong chiêm y thập bát điệt tuyệt kỹ. Bất quá lấy vảy rồng giáp cứng cỏi, cái này cánh cá mập răng lại sắc bén, cũng không thể tránh được. Mắt thấy đầu kia mắt đỏ cánh cá mập còn tại liều mạng cắn xé bắp đùi của mình, tiêu phàm vừa tức giận vừa buồn cười, miệng bên trong quát khẽ một tiếng, một trưởng vỗ xuống đi. Long tượng nặng tay, phốc lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cũng không có bất kỳ cái gì dễ dụa, nhìn như hung hãn vô so mắt đỏ cánh cá mập, tại long tượng nặng tay khủng bố cự lực phía dưới, không có chút nào chống cự chi lực, chỉ tới kịp bày động một cái cái đuôi, liền là đứt gân gãy xương, toàn thân bạo liệt mà chết đáy biển một mảnh huyết tinh tràn ngập, hai mảnh triển khai dài đến mấy trượng to lớn vây ngực, bỗng nhiên từ mắt đỏ cánh cá mập trên thân thể chóc ra, như là hai mảnh cánh ở trong nước biển bay múa. Trong lúc cấp bách, Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, đem kia hai mảnh to lớn vây ngực thu nhập càn khôn đỉnh bên trong. Cái này cánh cá mập phảng phất chính là trong biển luyện thể sĩ, có thể lẩn tránh pháp thuật công kích thiên phú vô cùng ghê gớm. Tiêu Phàm vảy rồng giáp là từ huyền tinh giáp cải tạo, tại huyền tinh giáp bên trong đã từng gia nhập qua băng tinh thú bản mệnh lân giáp đối lẩn tránh pháp thuật công kích rất có hiệu quả. bất quá đầu kia băng tinh thú cấp bậc quá thấp theo tiêu phàm tu vi tăng lên băng tinh thú bản mệnh lân giáp đối pháp thuật công kích lẩn tránh hiệu quả càng ngày càng không rõ ràng mấy có lẽ đã thành gân gà lại nhìn cái này cánh cá mập hai cánh uy năng có phải là vượt qua băng tinh thú lân giáp mặc dù những này cánh cá mập linh áp ba động mạnh nhất cũng bất quá là tương đương với kim đan kỳ tu sĩ nhưng chém giết gần người cực nó cường hãn ngay cả bá rùa cùng nguyên anh trung kỳ lỏng đầu đà đều cực kỳ e ngại, chân thực năng lực không thể nghi ngờ ở xa băng tinh thú như thế cấp chín yêu thú phía trên. Một trường diệt sát mắt đỏ cánh cá mập, mấy đầu cự xa đã giết tới bên người, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, phải rồng giáp kim thanh sắc quang mang lấp lánh, mấy chục mai kim thanh sắc phẩy rồng bắn ra, đảo mắt hóa thành kim thanh nhị sắc đoản kiếm, trong khoảnh khắc ở trong nước bố thành vảy rồng kiếm trận, hướng na mấy đầu cự xa quấn giết tới. Cánh cá mập ở trong nước tốc độ bay cực nhanh trong nháy mắt, liền đã giết tới bá rùa phụ cận, cùng Âu Dương Minh Nguyệt bọn người giao thủ. Phốc một tiếng, lòng đầu đà vung vẩy ô kim thiền trượt, đập ầm ầm tại một đầu cự xa trên chán, lại chỉ cảm thấy thủ hạ trượt đi, nặng nề ô kim thiền trượng trong chấp nhoáng hướng một bên trượt lái đi, chỉ đem kia cự xa nện đến mê muội một chút. Đầu dùng sức hất lên, lập tức liền cuồng nộ lần nữa mãnh nhào tới. Những này cánh cá mập có thể lẩn tránh đại bộ phận phân pháp thuật công kích, chém giết gần người thời điểm, lại có quỷ dị chiêm y thập bát điệt thần thông khó trách ngay cả nguyên anh tu sĩ cùng hóa hình động vật biển đều tránh chi duy sợ không kịp một tiếng kinh thiên động địa gầm thét đinh tai nhức óc tiêu phàm liếc mắt nhìn lại lại chỉ thấy bá rùa to lớn cái đuôi bên trên chính treo một đầu cao vài trượng cánh cá mập kia cánh cá mập mở ra huyết bồn đại khẩu gắt gao cắn bá rùa cái đuôi hai hàng sắc bén vô so răng thật sâu cắt vào bá rùa phần đuôi cốt nhục bên trong bá rùa thân thể cực đại vô luận như thế nào đều chú ý không đến cái đuôi, không từ gào thét như sấm, trong lúc nhất thời, lại là vô kế khả thi. Mọi người giờ phút này đều bị vô số cánh cá mập vây công. Ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy, không cách nào cứu viện. Đúng lúc này, phích lịch một tiếng, bị mười mấy đầu cánh cá mập vây ở trung ương Âu Dương Minh Nguyệt trên thân kim sắc lôi điện lóe lên, bỗng nhiên không gặp tung tích. Sau một khắc, Âu Dương Minh Nguyệt tại bá rùa phần đuôi nổi lên, trong chớp mắt thuấn di mấy chục trượng, lôi độn thuật coi là thật xuất thần nhập hóa, cùng là hậu kỳ đại tu sĩ Huệ Thiên Hào cùng nàng tương đối mà nói, tranh lệch không chỉ một điểm. Âu Dương Minh Nguyệt Tố thủ nhẹ dơ lên, một ngụm hàn lóng lánh phi đao xuất hiện trong tay, phi đao mặt ngoài kim sắc hồ quang điện lấp lánh, trong lúc nhất thời, căn bản liền thấy không rõ đến cùng là chân chính phi đao hay là lôi điện ngưng tụ thành hình. Âu Dương Minh Nguyệt ngón tay nhẹ nhàng hướng phía trước một chỉ, lôi điện oanh minh bên trong, phi đao tật chảm mà ra, vòng quanh đầu kia cự xa thân thể phi tốc dạo qua một vòng, hoác suy một tiếng, cánh cá mập đầu lâu to lớn bỗng nhiên cùng thân thể đứt gãy ra, đầu một nơi thân một nẻo, hai đoạn tàn thi hướng đáy biển rơi xuống. Âu Dương Minh Nguyệt ống tay áo lắc một cái, đem cánh cá mập hai đoạn thi thể đều thu nhập chữ vật vòng tay bên trong. Rất hiển nhiên, nàng cũng phát hiện cái này cánh cá mập chỗ kỳ lạ. Dùng cái này cánh cá mập vật liệu luyện chế ra đến phòng ngự tính pháp bảo, uy năng chắc hẳn 10 phần không tệ. Cái này cánh cá mập cố nhiên hữu lấy cực kỳ hiếm thấy thiên phú, nhưng ở Âu Dương Minh Nguyệt dạng này siêu cấp đại cao thủ công kích phía dưới, như trước vẫn là không thể chống đỡ một chút nào, vừa đối mặt liền bị diệt sát. Bên kia toa, tiêu phàm cũng đại khai sát giới, trải qua lần nữa đổi tiến vào vảy rồng kiếm trận, trộn lẫn vào kim giao vương bản mệnh vảy rồng về sau, nó cứng rắn sắc bén trình độ, xa không phải lúc trước có thể so sánh, mà lại thao túng cực kỳ thuận tiện, rất không giống lúc trước cần hao phí tiêu phàm cơ hồ toàn bộ thần niệm chi lực luyện chế pháp bảo vật liệu cấp bậc càng cao, điều khiển tính tự nhiên càng tốt. Điểm này là đãi vô nghi vấn, nếu như nói đối mặt binh khí đơn một công kích thời điểm, cánh cá mập thiên phú thần thông còn có thể tạo được tác dụng rất lớn, đối mặt dày đặc kiếm trận, hơn 10 thanh vảy rồng đoản kiếm ngay cả điểm không ngừng cắt, dù là cánh cá mập bản sự thông thiên, cũng tại trong khoảnh khắc liền bị cắt thành vô số mảnh vỡ, đại cổ máu tươi, lập tức đem phụ cận nước biển đều nhuộm đỏ bừng. Đối mặt người khoác rồng giáp, kích phát cự linh thú thiên phú thần thông tiêu phàm, cánh cá mập răng lại sắc bén, cũng là không thể làm gì. Ước chừng lớn nửa canh giờ trôi qua, sôi trào đáy biển dần dần bình tĩnh lại, nguyên bản khí thế hùng hổ cánh bầy cá mập, đã không thấy bóng dáng, ngay cả một đầu đều không thừa hạ. Từng người tự chiến tám người, lại hội tụ đến cùng một chỗ, lòng đầu đà, huệ thiên hào, mang trưởng quỹ thậm chí bá rùa đều có chút chật vật, nhất là lòng đầu đà, trên thân tăng bào càng là rách rách dưới dưới, mấy chỗ địa phương máu tươi ứa ra, lần này nếu không phải nhiều cao thủ như vậy hội tụ vào một chỗ, đơn độc một hai người gặp được như thế nhóm lớn cánh cá mập, tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Thậm chí ngay cả Huệ Thiên Hào mang trưởng quý dạng này hậu kỳ đại cao thủ, đều thụ chút vết thương ra thịt. Nhìn như không nặng, lại đủ để cho trong lòng người cảnh giác vạn phân. Ngoài dữ liệu chính là, lần này diệt sát cánh cá mập, tiêu phàm thế mà là tuyệt đối chủ lực, tế ra vảy rồng kiếm trận, tựa như như chém dưa thái rau, một nửa cánh cá mập đều là bị hắn chém giết. Tiêu phàm vốn không phải người hiếu sát, thay vào đó chút cánh cá mập cực kỳ hung hãn, biết rõ không phải là đối thủ, cũng tuyệt không lui lại, dù là chỉ còn lại có cuối cùng một đầu, cũng muốn tử chiến đến cùng. Tiêu chân nhân rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đem bọn họ toàn bộ chém giết hầu như không còn. Tại tiêu chân nhân chữ vật vòng tay bên trong, lại tăng thêm không ít cánh cá mập vật liệu. Tại chân vũ nước bờ biển thành nhỏ giao dịch hội bên trên, tiêu phàm nhưng chưa từng thấy qua trưởng thành cánh cá mập vật liệu bán ra, chắc hẳn cực kỳ hiếm thấy chân quý. Đi, Âu Dương Minh Nguyệt không có nhiều lời, thân thể nhoáng một cái, lại đứng ở bá rùa trên lưng. Mấy người còn lại cũng là không nói một lời, đi theo đứng lên bá mai rùa giáp. Bá rùa thở dốc vài tiếng, miệng bên trong phát ra một tiếng man nghiêu như gầm rú, tứ chi huy động, tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Bảy ngày sau đó, bọn hắn lại bị một đám người khoác giáp cứng quái dị động vật biển vây quanh, nhóm này động vật biển thân thể cực đại, giáp trụ cứng rắn, lại vô chi vô biết, cùng cánh cá mập có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, không chút khách khí, chủ động hướng bọn hắn phát động tiến công. Trong chốc lát điện tránh lôi minh, kiếm ảnh tung hoành, một phen kịch chiến về sau, bọn này quái dị động vật biển cũng bị giết đến tinh quang. Bá rùa tiếp tục hướng phía trước, bốn phía vòng xoáy càng ngày càng là dày đặc, không gian chi lực cũng càng ngày càng là mạnh mẽ, bá rùa một lại hướng xuống, chui vào càng sâu dưới nước, tránh né càng ngày càng tấp nập xuất hiện không gian ba động. Ma quỷ này biển phẳng phất không đáy, bá rùa đã lặn xuống đến 4 năm nghìn trượng sâu chỗ, dưới thân vẫn như cũ là một mảnh đen như mực nước biển, thâm bất khả chắc. Huệ thiên hào không khỏi nóng nảy, hướng lòng đầu đà hỏi, Tùng đạo hiếu, người không phải nói kia hắc huyên cửa vào ngay tại ma quỷ bờ biển Duyên A. Chúng ta đã xâm nhập hải triều bên trong gần một tháng, làm sao còn chưa tới. Lòng đầu đà bận biểu tức nói, Huệ đạo hiếu an tâm chớ vội, chỉ phải gìn giữ dạng này tốc độ bay, lại có 10 ngày qua, liền có thể đến lối vào. Mang trưởng quỹ ngắt lời nói, Tùng Đạo Hiếu, không phải nói ma quỷ trong biển hung hiểm dị thường, các loại cao giai động vật biển nhiều vô số kể, làm sao chúng ta lại chưa từng nhìn thấy đâu. Trên đường đi đụng phải, đều là chút vô tri vô biết xuẩn vật. Hết lần này tới lần khác những này vô tri vô biết xuẩn vật, nhưng lại làm cho bọn họ một trận hiếu sát. Nếu không phải thực lực bọn hắn đủ mạnh, chỉ sợ đã sớm thành xuẩn vật trong bụng mỹ thực. Lòng đầu đà đáp, ngày bình thường nơi này cao dai động vật biển xác thực không ít, dưới mắt vừa vặn gặp được biển cả chiều, đa số động vật biển đều tránh trong huyệt động không dám lộ diệt. Lại nói, có đại trưởng lão cùng các người mấy vị hậu kỳ đại tu sĩ tự mình tỏa chấn, bình thường động vật biển cũng sẽ không chủ động đến tìm chết. Đây cũng là cái đạo lý, chỉ bất quá, phàm là đều có ngoại lệ, bên này toa lời còn chưa dứt, mọi người liền chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức, bỗng nhiên từ phải phía trước truyền đến, Lập tức người trong lòng người run lên, đồng loạt hướng bên kia nhìn lại. Khoác suy suy một trận tiếng nước, phải phía trước mấy trăm trượng chỗ, nhô ra một viên đầu lâu to lớn, chừng hơn 10 trượng chi cự, như long lại không phải long, như dao mà không phải giao, cùng Kỳ Lân cũng giống nhau đến mấy phần, lại càng thêm mạnh ác, lộ ra khí thức cực kỳ khủng bố. Toan Nghê, Thanh Toan Nghê, lòng đầu đà bỗng nhiên kêu to lên, nháy mắt mặt như màu đất. Chân Long, Toan Nghê, Kỳ Lân hậu duệ, chính là trong biển rộng đương nhiên vương tộc cũng là trời sinh thánh linh bên trong xếp hạng cao nhất mấy loại. Tại toa ma giới dạng này dưới cùng giao diện, trong hải dương tự nhiên sẽ không tồn tại chính thức toan nghê, mà là mang theo toan nghê thánh linh huyết mạch dòng chính hậu duệ cũng giống vậy được xưng là toan nghê. Từ đầu này toan nghê trên thân lộ ra khí thức khủng bố, tất cả mọi người có thể cảm nhận được sự cường đại của nó, dù coi như không là hoàn toàn thành niên thanh toan nghê, cũng đã tiếp cận trưởng thành. Trưởng thành toan nghê là có thể so với nhân loại ngộ linh kỳ tu sĩ siêu cấp đại năng, ở vào toa ma giới tu chân kim tự tháp đỉnh cao nhất. Nhất là tại cái này viễn hải chỗ sâu, toàn nghề sức chiến đấu mạnh, quả thực không cách nào tưởng tượng. Ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt hai mắt cũng hơi có rút lại một chút. Mang trưởng quỹ mới vừa rồi còn đang nói, chưa thấy qua cao giai động vật biển, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên liền bốc lên một đầu khó khăn lắm tiếp cận thành niên toàn nghề ra, cũng coi là cái miệng quả đen. Bất quá tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho đoàn người lập tức đều trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc đầu kia cường đại tuyệt luân thanh toan nghe rõ ràng cũng nhìn thấy bọn hắn, lại mảy may đều không có muốn vọt qua đến đem bọn hắn một ngụm nuốt vào chi ý, ngược lại mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hoàng. Ngay sau đó, phát ra một tiếng vừa sợ vừa giận cuồng hống, trong hai mắt lập tức lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Thẳng đến lúc này, chúng người mới thấy rõ, có một cái biển sâu vòng xoáy, chính kể sát tại thanh toan nghe sau lưng. Kia vòng xoáy kỳ thật cũng không lớn, đường kính chỉ có hai ba trượt, khó khăn lắm đem thanh toan nghe phần sau thân bao trùm, Toàn nghề là hoàn toàn xứng đáng hải trung vương tộc, ở trong nước thần thông chi lớn, khó có thể tưởng tượng. Mà bây giờ, thành toàn nghề giống như thoát khỏi không được vòng xoáy này đại lực, như là bị vòng xoáy chăm chú dính chặt như vậy, đang bị từng ngụm thôn phệ. Vòng xoáy bên trong lộ ra không gian chi lực, để mọi người đồng loạt trên mặt biến sắc. Từ khi tiến vào biển cả chiều về sau, không gian chi lực ở khắp mọi nơi, nhưng còn không có một cái kia vòng xoáy, lộ ra không gian chi lực là mạnh như vậy, như thế cuồng bạo, cường đại đến ngay cả sắp thành niên thanh toan nghe đều ngăn cản không nổi. Bá rùa ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, ngạnh sinh sinh dừng lại thân thể, tứ chi huy động, liền muốn hướng sau hông phi tốc thối lui, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sợ hãi. Rất rõ ràng, nó cũng cảm nhận được cái này không gian chi lực đáng sợ, thấy đại sự không ổn. Lúc này không tránh, chờ đến khi nào, ngay vào lúc này đợi, đứng tại trên lưng hắn tiêu phàm thân thể nhoáng một cái, như là mũi tên, bắn thẳng đến mà ra. Làm cái gì? Huệ Thiên Hào không khỏi kêu to một tiếng. Tiêu Phàm vào tới trước phương hướng, đang hướng về thanh toan nghe mà đi, tựa hồ là tưởng muốn giúp một chút sức lực, cứu viện kia sắp bị vòng xoáy triệt để thôn phệ toan nghe. Tiểu tử này nổi điên rồi sao? Ngay cả sắp thành niên thanh toan nghe đều ngăn cản không nổi không gian chi lực, chỉ là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ tiến lên, quả thực liền là muốn chết. Ngay tại cạn kiệt chút sức lực cuối cùng cùng không gian vòng xoáy làm sắp chết chống lại thanh toan nghe nhìn thấy tiêu phàm kích xạ mà đến, trong mắt lộ ra lại là kinh ngạc lại là đề phòng thần sắc. Không hề nghi ngờ, hắn nhận định tiêu phàm là nghĩ đến nhặt có sẵn tiện nghi. Nhìn xem có thể hay không đoạt tại không gian vòng xoáy trước đó, từ trên người hắn phải đến chút gì chỗ tốt. Không nói những cái khác, chỉ cần có thể đem trên đầu của hắn con kia dài hơn một trượng toan nghe rác lấy xuống, chính là giá trị liên thành dị bảo, tại nhân loại trong phường thị, đủ để bán đến một cái khiến người không cách nào tưởng tượng giá trên trời hắn hiện tại nhiều nửa người đều bị không gian vòng xoáy hút vào. Toàn thân thần thông đều không thi triển ra được, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiêu phàm tới lấy hắn sừng thú. Trong nháy mắt, tiêu phàm liền đến phụ cận, hai tay liền động, mười ngón luân chuyển, từng đạo trừ màu đỏ pháp quyết bắn ra, nhanh chóng ở trong nước biển tạo thành một cái chữ màu đỏ hỗn độn đồ án. Tật, tiêu phàm hét lớn một tiếng, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ hướng trước, một đạo to lớn cự lực bắn ra. Chữ màu đỏ hỗn độn đồ án bỗng nhiên xoay tròn, nháy mắt hóa vì một cái đường kính mấy trượng trừ màu đỏ hỗn độn vòng xoáy, xoay tròn lấy hướng thôn vệ thanh toan nghe cái kia đạo vòng xoáy càn quét mà đi, từ hỗn độn vòng xoáy bên trong. Cũng ẩn ẩn lộ ra một cỗ không kém không gian chi lực. Thanh toan nghe trong mắt lập tức bộc phát ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Không thể nghi ngờ, hắn đã nhìn ra, tiêu phàm là đang xuất thủ cứu hắn, cái này nhân loại tu sĩ tu vi mặc dù không cao. Lại hiểu phải một chút không gian thần thông nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai cái vòng xoáy qua trong dây lát vô thanh vô tức đụng vào nhau. Lập tức quấy làm một đoàn, kiệt lực xé rách, ngay tại lúc này, đi, tiêu phàm một tiếng quát lớn, thanh toàn nghe chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến không gian chi lực bỗng nhiên trở nên cực kỳ hỗn loạn, lực đạo đại giảm, lúc này cũng là một tiếng kinh thiên động địa giống to. Ra sức thoáng giấy ruộa thân thể to lớn từ vòng xoáy bên trong rút ra, chỉ thấy toàn thân lân phiến chóc ra, máu tươi bắn tung tóe vết thương trồng chất, cho thấy phải đã thụ thương không nhẹ. Chỉ bất quá lúc này, ai cũng không lo được những thứ này. Thanh toàn nghề dài đến hơn 10 trượng thân thể lắp một cái, đảo mắt liền ở tại chỗ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sau một khắc, đã tại hơn trăm trượng bên ngoài hiện thân mà ra, lại bãi xuống cái đuôi, hướng một phương hướng khác bắn ra mấy trăm trượng xa, cùng bá rùa kéo dài khoảng cách, mới khó khăn lắm định trụ thân thể. Hắn bây giờ thân chịu trọng thương, chân nguyên pháp lực cơ hồ hao hết hay là cách kia mấy tên nhân loại tu sĩ xa một chút vi diệu. Ai biết bọn hắn có thể hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cách đó không xa nước biển một trận vặn vẹo, tiêu phàm hiện thân mà ra. Thanh toàn nghe thân thể nhoáng một cái, đảo mắt hóa thành một tên thanh niên mặc áo bào xanh nam tử, rộng miệng mắt to, trên đầu mọc ra một con màu xanh đoản rác, thân sắc cực kỳ kiên nghị, mặc dù bản thân bị trọng thương, lại tự có một cỗ vương giả phong phạc, trên thân vẫn như cũ lộ ra cực kỳ kinh khủng linh áp ba động hướng tiêu phàm hai tay ôm quyền chắp tay, trầm giọng nói, tại hạ nguyên hảo, nhiều cảm ơn đạo hữu đại ân cứu mạng, không dám thỉnh giáo bạn cao tính đại danh. Tiêu phàm ôm quyền hoàn lễ, nói, tại hạ tiêu phàm, là Nam Châu Đại Lục Tây Nam Hoắc Sơn Quốc tu Sĩ, gặp qua nguyên đạo hữu tiêu đạo hữu tốt tuấn không gian thần thông. Không biết mấy vị đạo hữu muốn đi đâu, nguyên hạo nói, trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Nơi này đã cực kỳ tiếp cận ma quỷ biển, lại đang đứng ở biển cả chiều khu vực trung tâm, dĩ vãng thật đúng là rất ít gặp đến nhân loại tu sĩ tiến vào nơi đây. Coi như ngẫu nhiên xông đến nơi này, hạ tràng hơn phân nửa cũng rất tồi tệ, cực ít có có thể hoặc là rời đi nhân loại nơi này tu sĩ. Tiêu phàm đáp, tại người hạ đẳng muốn đi trước Hắc Nguyên chi địa. Hắc Nguyên, Nguyên Hạo lấy làm kinh hãi, kia không có khả năng, Hắc Nguyên cửa vào cách nơi này còn có không gần một khoảng cách, phía trước không gian chi lực, so nơi này còn muốn hỗn loạn. Các vị đạo hữu không có khả năng đi được nơi đó, Ta khuyên chư vị hay là sớm cho kịp rời đi nơi đây vi diệu, nhất định phải đi Hắc Nguyên, cũng nhất định phải cùng cái này biển cả chiều lắng lại về sau mới có cơ hội. Nếu không, thật chỉ là chịu chết mà thôi. Cái này thanh toàn nghề tựa hồ đối với vùng này hải vực có chút quen thuộc, lập tức đem đầu lắc giống phát lang chống đồng dạng, 10 điểm thành khẩn nói. Tiêu phàm nhẹ giọng hỏi, lấy nguyên đạo Hữu ý kiến, cái này biển cả chiều lúc nào sẽ quá khứ. Nguyên hạo lắc đầu, nói, thật có lỗi cực kỳ, cái này tại hạ thật không biết. Nguyên mỗ tuy là hải tộc, nhưng cái này biển cả triều chính là thiên địa chi uy, không người có thể dự đoán được lúc này, Âu Dương Minh Nguyệt đám người đã chậm rãi nhích lại gần. Nguyên hạo sắc mặt biến hóa, cổ tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện một viên vảy màu xanh, ước chừng nắm đấm lớn nhỏ, linh khí 10 phần, cơ hồ không tại kia kim giao vương bản mệnh vảy rồng phía dưới. Nguyên hạo đem cái này tấm vảy đưa tới tiêu phàm trước mặt, thấp giọng nói, nơi đây không nên ở lâu, nhiều tà tiêu huynh ân cứu mạng, đây là nguyên mỗ bản mệnh lân phiến, mời tiêu huynh cất kỹ. Có cái này lân phiến nơi tay, trong biển toàn nghe vương tộc, đều sẽ cho tiêu huynh thuận tiện. Tương lai nếu có gặp lại thời điểm, nguyên mộ ổn thỏa hậu báo tiêu phàm hướng na bên cạnh nghiêng nghiêng liếc một chút, chỉ thấy Huệ Thiên hào cùng trong mắt người ẩn ẩn hiện lên vẻ tham lam, cũng liền không khách khí, đưa tay tiếp nhận bản mệnh lân phiến, khom người một chút. Lấy nguyên hạo thân thể bị trọng thương, nơi đây xác thực không nên ở lâu. Tiêu huynh, bảo trọng, sau này còn gặp lại. Nguyên hạo hai tay ôm quyền vái chào, cũng hướng huệ thiên hào bọn người nhìn thoáng qua lăn khỏi chỗ lộ ra thanh toan nghe bản tướng tráng kiện cái đuôi bãi xuống to lớn thân thể như là mũi tên hướng bên trái đằng trước kích bắn đi đảo mắt liền chui vào đen như mực bên trong biển sâu lại không thấy tăm hơi huệ thiên hào trùng điệp hừ một tiếng sắc mặt chìm xuống dưới hỗn nguyên thượng nhân vuốt dâu chậm rãi nói tiêu đạo hiếu không khỏi quá xúc động tại cái này bên trong biển sâu chúng ta nhất định phải ôm thành một đoàn nhất định không thể đơn độc làm việc thật xảy ra ngoài ý liệu, cứu viện cũng không kịp, lại như thế nào cho phải. Ngươi nếu là xong đời, chúng ta trước đây nhiều như vậy công phu, không đều uổng phí rồi sao? Xính cái gì có thể, tiêu phàm gật đầu nói phải, cũng không nhiều làm giải thích. Để hắn trơ mắt nhìn xem thanh toan nghề bị không gian vòng xoáy cuốn đi mà thở, ơ, quả quyết khó mà làm được. Đây không phải tiêu phàm tính cách, cũng chính là tiêu phàm không nguyện ý đắc tội hỗn nguyên thượng nhân, lúc này mới sẽ trả lời một tiếng, nếu là Huệ Thiên Hào nói lời như vậy, tiêu phàm lý cũng sẽ không để ý đến hắn. Đối với Huệ Thiên Hào dạng này tự xưng trong chính đạo bên trong lại làm đủ trò xấu ra hỏa, tiêu phàm là nửa phân cũng nhìn không thuận mắt, dù là hắn là hậu kỳ đại tu sĩ cũng giống vậy. Tiêu phàm, không gian này thần thông, là loại nào truyền thừa? Càn khôn đỉnh, trên người ngươi A, Âu Dương Minh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng hỏi, hai mắt bình tĩnh tiếp cận hắn, ánh mắt sáng ngời. Tất cả mọi người đồng loạt mở to hai mắt nhìn, rất hiển nhiên, càn khôn đỉnh ba chữ này, đối mỗi người đều là một loại lớn lao kích thích. Làm ngày xưa chính đạo thứ nhất tông bảo vật chấn giáo, Nam Châu Đại Lục công nhận thông huyền linh bảo chính phẩm, chưa nghe nói qua tu sĩ cấp cao thật đúng là không nhiều. Cái này miệng càn khôn đỉnh, từng tại ngàn năm trước đó nhắc lên qua một trận gió tanh mưa máu giết chóc, vô cực môn cũng bởi vậy triệt để xuống dốc. Tất cả mọi người rất rõ ràng, càn khôn đỉnh là không gian bảo vật, tiêu phàm bỗng nhiên thi triển ra tinh xảo không gian thần thông, cũng khó trách Âu Dương Minh Nguyệt sẽ có này nghi vấn mười mấy đạo nhãn thần đồng loạt rơi vào tiêu phàm trên mặt. Tiêu phàm lạnh nhạt nói, không gian thần thông không phải cái kia một môn cái kia một phái độc quyền, đại trưởng lão cũng tinh thông không gian chi lực, chẳng lẽ cũng là từ càn khôn đỉnh bên trong lĩnh ngộ được sao? Âu Dương Minh Nguyệt tiếp cận hắn, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Tiêu phàm thần tình lạnh nhạt, thiên diệu tiên tử thân thể nhoáng một cái, đứng ở tiêu phàm bên người, cũng là giữ im lặng. Huệ thiên hào hai mắt bắt đầu hít mắt, nắm chặt ở trong tay kim sắc lôi trùy hỗn nguyên thượng nhân cùng mang trưởng quý cũng âm thầm đề phòng, trong lúc nhất thời, đáy biển bầu không khí lộ ra cực kỳ khẩn trương. Lòng đầu đà đá đáy lòng không ngừng kêu khổ, đám này như nhân nếu là náo lên nội chiến, hắn coi như xui đến đổ máu. Đã đến nơi này, coi như lui về, một mình hắn cũng tuyệt đối không cách nào an toàn rời đi mảnh này biển cả chiều bao trùm thủy vực. Muốn sống, nhất định phải đến hắc huyên cửa vào, tốt, vậy kế tiếp hành trình, từ ngươi đi đầu mở đường ra ngoài ý định chính là, cuối cùng cũng không có đánh lên, Âu Dương Minh Nguyệt đem thu hồi ánh mắt lại, từ tốn nói. Bá rùa ầm ầm kêu lên, các người muốn tiếp tục hướng phía trước, đó là các người sự tình, ta cũng không phụng bồi ngay cả toàn nghe vương tộc đều kém chút táng thân tại không gian vòng xoáy bên trong, nó nơi nào còn dám tiếp tục hướng phía trước. Đây chính là một đầu sắp thành niên toan nghe, một chân đã bước vào hiểu linh kỳ cảnh giới, tuyệt không phải nó có thể so ra mà vượt. Âu Dương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, có hắn cho ngươi chỉ điểm, không có việc gì ngươi nếu dám cự tuyệt, kia mới có sự tình đi. Sau đó hành trình, vậy mà thuận lợi ngoài ý liệu. Đương nhiên, phiền toái nhỏ hay là gặp mấy lên, nhưng không có gặp được trong dự tưởng đại phiền toái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này biển cả chiều là chui kiếm hai lưỡi, để bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ đồng thời, cũng giúp bọn hắn một đại ân, đó chính là đem tuyệt đại bộ phân cao giai động vật biển đều một mực giam cầm trong huyệt động, tùy tiện không dám ra ngoài. Ngay cả sắp thành niên thanh toan nghê, đều kém chút tại không gian trong vòng xoáy mất mạng, cái khác động vật biển càng là không chịu nổi. Tiêu phàm mặc dù không phải rất tình nguyện ở trước mặt mọi người hiển lộ ra mình tại không gian thần thông phương diện tạo nghệ, nhưng thực bước nơi đây cũng không phải do hắn tại dấu rốt. Tại cái này biển cả chiều trung tâm, không gian vòng xoáy trồng chất, vô cùng vô tận, hơi vừa phân thần, lập tức liền có tai họa ngập đầu. Vì tính mạng mình, cũng không thể không đem bản lĩnh cuối cùng lấy ra. Từ khi biết được càn khôn đỉnh là không gian trí bảo về sau, Tiêu Phàm liền một mực không có đỉnh chỉ qua đối không gian thần thông nghiên cứu, trong lúc đó cũng từng trải qua mấy lần thực chiến, mỗi lần đều có thể có hiệu quả, nhưng giống biển cả chiều trung tâm dạng này ở khắp mọi nơi không gian dị thường, thật đúng là lần đầu đụng phải. Lần này, không phải bằng vào càn khôn đỉnh thần thông đang bảo vệ, mà là dựa vào bản thân đối không gian chi lực lĩnh ngộ đến chỉ dẫn chính xác phương hướng đi tới, đối Tiêu Phàm không gian chi thuật là cái cực lớn khảo nghiệm. Sự thật chứng minh, Tiêu Phàm đối không gian chi đạo nghiên cứu xác thực đã đạt đến vu mỗ cái cao thâm cảnh giới chính là tại hắn chỉ dẫn phía dưới bá rùa thành công tránh đi những cái kia nguy hiểm nhất không gian vòng xoáy mặc dù không khỏi muốn đi chút quanh co trước tiến vào đường quanh co nhưng so với đầu một nơi thân một nẻo thảm trạng đến tự nhiên là rất đáng được lớn nửa tháng trôi qua một đạo cao mất hải để sơn mạch xuất hiện ở trước mặt mọi người đạo này sơn mạch cực kỳ dốc đứng cao tới mấy ngàn trượng kéo dài không dứt không biết nó mọc ra mấy chục nghìn bên trong nhìn thấy đạo này sơn mạch, lỏng đầu đà rốt cục thở vào một hơi, khó nén trên mặt mừng rỡ chi tình, nói, các vị đạo hiếu, vượt qua đạo này sơn mạch. Chính là hắc huyên cửa vào mọi người nghe xong, đều đều đồng thời thở vào một cái, một mực nỗi lòng lo lắng, rốt cục rơi xuống. Bất quá tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt lại có chút nhíu mày. Thật là mạnh mẽ không gian chi lực, cứ việc cách sơn mạch, hai người vẫn là cảm ứng được sơn mạch bên kia dị thường mạnh mẽ không gian ba động, so với bọn hắn một đường đi tới chỗ đụng phải đại bộ phận phân không gian vòng xoáy lộ ra không gian chi lực còn muốn nâng cao một bước. Chỉ là kinh lịch thiên tân vạn khổ chạy tới nơi này, quả quyết không có lùi bước đạo lý. Lập tức bá rùa trở đi một nhóm bảy người, từ từ đi lên, biển cả chiều vẫn như cũ, càng lên cao, không gian vòng xoáy càng là đông đảo, cũng càng thêm nguy hiểm. Cũng may có tiêu phàm chỉ điểm, bá rùa một một tránh đi những cái kia vòng xoáy. Thua thiệt nó hơn trăm trượng chi cự thân hình khổng lồ, thế mà linh hoạt như vậy, cũng là khiến người nhìn mà than thở. Mặc dù lòng đầu đã nói vượt qua sơn mạch chính là hắc uyên cửa vào, trên thực tế hay là có một khoảng cách. Bá rùa lại dưới đáy nước tiến lên hơn hai canh giờ. Mới rốt cục cũng ngừng lại, mọi người sớm đã xong nghi nhíu chặt, gắt gao tiếp cận phía trước cách đó không xa. Kia là sao mà hùng vĩ một loại cảnh tượng, một cái cửa đại cái phếu, xuất hiện tại quần phong quay chung quanh bồn địa chính giữa, đen xì, sâu không thấy đáy. Nếu như nói trên thế giới thật sự có hang không đáy lời nói, Tiêu Phàm cảm thấy. Đây chính là, nhưng cái này cái phếu mặc kệ bao sâu, nhiều hùng vĩ, đối với một đám trong nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ đến nói, đều chỉ là bình thường thôi. Chân chính làm bọn hắn trợn mắt hốc mồm, là quay chung quanh tại bồn địa bốn phía một cái kia bộ một cái cử đại không gian vòng xoáy. Một đường đi tới, bọn hắn cũng được chứng kiến ba bốn cái không gian vòng xoáy bộ cùng một chỗ, kia cỗ không gian chi lực cường đại Phảng Phất muốn đem toàn bộ Bắc Minh biển cả đều thu nạp đi vào. Lúc ấy, đoàn người đều coi là đây chính là biển cả triều ở trung tâm. Ai ngờ lầm to, rốt cuộc không nghĩ tới, nơi này mới là lần này biển cả triều ở trung tâm. Tất cả không gian vòng xoáy, tựa hồ cũng là từ nơi này phát nguyên. Lợi hại, mang trưởng quý gắt gao tiếp cận một cái kia bộ một cái không gian vòng xoáy, thì thào nói. Nhanh muốn vượt qua Không Linh đảo vạn kiếm cốc, người khác còn không cảm thấy thế nào, Tiêu Phàm lại lấy làm kinh hãi quay đầu nhìn về phía mang trưởng quỹ thấp giọng hỏi mang đạo hiếu không linh đảo vạn kiếm cốc so nơi này còn muốn lợi hại hơn a à? mang trưởng quỹ nở nụ cười khổ khẽ gật đầu một cái trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ sợ hãi kia không linh đảo vạn kiếm cốc thật không biết ra sao cùng hiểm tuyệt chi địa vậy mà tại đã nhiều năm như vậy về sau còn để một tên hậu kỳ đại tu sĩ như thế canh cánh trong lòng âu dương minh nguyệt nghiêng đầu đi nhìn về phía lòng đầu đà từ tốn nói tùng đạo hiếu như là đã đến cửa vào, tiếp xuống, liền toàn xem ngươi lỏng đầu đào một gương mặt lập tức nhăn thành mướp đắng, nói, đại trưởng lão, ngày bình thường, cửa vào này chỗ nhưng không có cái này rất nhiều không gian vòng xoáy. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai tại biển cả chiều hưng khởi thời điểm, đuổi tới nơi này. Cũng chỉ mấy người các ngươi tên điên có thể như vậy. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta thiên tân vạn khổ đến nơi này, cứ như vậy ngốc ngơ ngác nhìn xem, sau đó đi về nhà không đợi âu dương minh nguyệt mở miệng huệ thiên hào đã hung tận hỏi thần sắc rất là bất thiện tựa hồ một lời không hợp liền muốn xuất thủ nói đến cũng không trách huệ thiên hào tính khí nóng này đổi ai gặp phải tình huống như thế này cũng ôn hòa không đi nơi nào lòng đầu đà thở dài nói huệ đạo hữu tâm tình của ngươi ta hoàn toàn lý giải tại hạ cũng rất muốn đem chư vị đưa tiến vào hắc huyên đi chẳng lẽ đạo hữu coi là tại hạ liền rất nguyện ý đợi tại cái này nguy cơ tứ phía địa phương a nhưng dưới mắt tình hình này xác thực không thể làm gì nhất định phải cứng rắn đi đến sông lời nói giữ nhiều lành ít a à vừa nói liền nhìn về phía tiêu phàm trên đường đi tiêu phàm chỉ dẫn bá rùa né qua tất cả không gian vòng xoáy lúc này lỏng đầu đà cũng chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác ở trên người hắn bằng không mà nói mấy tên này nói không chừng sẽ đem hắn tháo thành tám khối để tiết mối hận trong lòng tiêu phàm lại vẫn luôn đang ngó chừng kia vòng xoáy đại trận đang nhìn song nghi cao lại đáy mắt lục mang lấp lánh cho thấy phải trong đầu ngay tại cao tốc vận chuyển. Tùng đạo hiếu, xin đem hắc huyên lệnh bài cho ta xem một chút chốc lát, tiêu phàm xoay người, đối lòng đầu đã nói. Lòng đầu đã biến sắc, lập tức khôi phục bình thường, bồi cười nói, tiêu đạo hiếu, bây giờ còn chưa có tiến vào hắc huyên, đạo hiếu muốn nhìn lệnh bài, có tác dụng gì? Ngay từ đầu, lòng đầu đã liền cùng Âu Dương Minh Nguyệt nói được rõ ràng, tiến vào hắc huyên lệnh bài, trên người hắn hết thảy chỉ có ba mặt. Cái này ba mặt lệnh bài, nhất định phải tải an toàn đến Hắc huyên cửa vào về sau, hắn mới có thể lấy ra. Ở trong quá trình này, ba mặt lệnh bài chính là lỏng đầu đà hộ thân phù, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không sớm giao ra. Nếu không, hắn liền thành người vô dụng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị mấy cái này hung ác ra hỏa giết người diệt khẩu. Tiêu phàm từ tốn nói, người có ba mặt lệnh bài, ta chỉ cần nhìn một mặt là được. Đã hạc huyên lối vào có cường đại như thế không gian cấm chế, lệnh bài kia khẳng định cũng là nhằm vào không gian cấm chế này đi có lẽ những này không gian vòng xoáy sở dĩ ở chỗ này đặc biệt dày đặc liền cùng Hắc Huyên cửa vào không gian cấm chế có quan hệ ta nhất định phải nghiên cứu một chút lệnh bài nhìn xem có thể hay không tìm tới phá giải chi đạo lỏng đầu Đà Gượng cười nói đạo hữu quả thật là kỳ tư diệu tưởng cái này hẳn là không có có liên quan gì a à. Hải Triều là thiên địa chi uy không biết là bởi vì gì đưa tới cho hắn Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nói ngữ khí băng lãnh đại trưởng lão cái này huệ thiên hào chậm rãi giơ tay lên bên trong lôi trùy lạnh lùng tiếp cận hắn nói tùng đạo hiếu người hay là thẳng thắn chút tốt cũng đừng mình tìm khó chịu lỏng đầu đà hiếu tâm ngạnh giang đến cùng cuối cùng không có dạng này lực lượng có lẽ mình cầm lệnh bài đối phương sẽ sợ ném chuột vỡ bình nhưng mà mình nếu muốn mạng sống lời nói đến cùng còn là muốn tặng hắn nhóm tiến vào hắc huyên, đến lúc đó mình liền sẽ không có gì bảo mệnh thẻ đánh bạc một cái mạng nhỏ xem như dao đến trên tay người ta lần này mình không có thu lấy đầy đủ đại giới, liền đem một đống lớn ngoại nhân dẫn tới Hắc Uyên đến, sau đó còn không biết như thế nào bàn giao đâu, liền khỏi phải trông cậy vào Hắc Uyên lãnh chúa sẽ vì chính mình ra mặt. Lập tức lỏng đầu đà rốt cục cân nhắc rõ ràng lợi và hại được mất, bất đắc dĩ lấy ra một mặt lệnh bài, giao đến tiêu phàm trong tay. Lệnh bài này ước chừng ba tấc lớn nhỏ, làm công cực kỳ tinh xảo, tại đen nhánh đáy biển, lóng lánh xanh biếc quang mang. Lệnh bài vừa một lấy ra, Tiêu Phàm lập tức liền cảm ứng được cự phễu lớn chỗ sâu không gian chi lực ba động, tựa hồ cùng lệnh bài sinh ra liên hệ nào đó. Chân chính để Tiêu Phàm giật mình là, mặt này lệnh bài một lấy đến trong tay, vậy mà gây nên càn khôn đỉnh cảm ứng. Cái này khu khu một mặt lệnh bài bên trong, thế mà ẩn chứa như thế không gian thật lớn chi lực. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không kỳ quái. Kia cái phễu chính là hắc huyên cửa vào, mà cái phễu bên trong không gian ba động không hề tầm thường, lệnh bài này tích chứa không gian chi lực quá yếu, căn bản là không có khả năng hộ tống một người trải qua kia sâu không thấy đáy cái phếu, đến hắc nguyên chi địa chân chính lối vào. Chỉ không biết lệnh bài này là lấy loại nào chất liệu chế thành, như thế đặc dị. Tiêu phàm hai tay nắm ở kia mặt nho nhỏ ngọc bài, hai con ngón tay cái đặt ở trên lệnh bài, chậm rãi hướng lên vuốt quá khứ, hai mắt khép hờ, hết sức chăm chú cảm thụ được lệnh bài bên trong ẩn chứa không gian chi lực đặc tính. Mỗi một cái không gian ba động, đều là không giống bình thường, lớn trên mặt tương tự, chỗ rất nhỏ lại đều có các đặc điểm. Thật giống như nhân loại đồng dạng, người khác nhau có khác biệt tính nết. Càng là chỗ rất nhỏ, khác nhau càng rõ hiển. Tất cả mọi người nhìn qua hắn, bình thức tính khí, ai cũng không dám lên tiếng quấy dày, ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt đều đóng chặt lại miệng. Trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, tiêu phàm mới dừng lại động tác trong tay, chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt vậy mà hiện lên một vòng mỏi mệt chi ý, tựa hồ hao phí quá nhiều chân nguyên tinh lực. Tiêu đạo hiểu, như thế nào, Hỗn nguyên thượng nhân hỏi, thần sắc thoảng qua có mấy phân khẩn trương, cũng có mấy phân mong mỏi. Có một cái biện pháp, có thể thử một lần tiêu phàm nhẹ nhàng thở vào một cái, nói. Biện pháp gì, lấy lệnh bài này bên trong ẩn chứa không gian chi lực, cầu thông hắc huyên cửa vào không gian chi lực, trực tiếp đem cái không gian kia thông đạo dẫn tới nơi này, lấy không gian chi lực đến đối kháng không gian vòng xoáy, có lẽ có thể thành công. Bất quá dạng này lâm thời không gian thông đạo cực không ổn định, thông qua thời điểm, phong hiểm cực đại. Tiêu Phàm chậm rãi nói, thân sắc 10 điểm nghiêm trọng. Bắt đầu đi Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, không chút do dự nói. Đã đến nơi này, kia là tuyệt đối chỉ có tiến không có lùi, mà kẻ cỡ nào hung hiểm, đều không đủ lấy quấy nhiêu Âu Dương Minh Nguyệt quyết tâm. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, lúc này đem kia mặt xanh biết lệnh bài hướng không chung ném đi, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn thấu ra. Huệ Thiên Hào cùng mang trưởng quỹ liếc nhau, không chịu được đều âm thầm nhíu mày một đường đồng hành cũng trải qua nhiều lần đại chiến tiêu phàm bày ra sức chiến đấu cực kỳ kinh người xa tại tầm thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ phía trên bất quá huệ thiên hào mấy người cũng không phải quá để ý vô luận cái kia đẳng cấp tu sĩ đều có người siêu quần bạt tụy mà lại tiêu phàm càng nhiều hơn chính là hiện ra hắn chém giết gần người luyện thể bản sự chân nguyên pháp lực liệu tất cũng chỉ là cùng cái khác trung kỳ tu sĩ tương đương mà thôi ai ngờ lúc này lộ ra khí tức vậy mà như thế cường đại cùng hậu kỳ đại tu sĩ tướng so cố nhiên còn có tranh lệch không nhỏ, nhưng tương đối hắn vừa mới đặt chân nguyên anh trung kỳ bất quá mấy năm tình hình mà nói, chân nguyên pháp lực thực tế quá mức hùng hậu, hoàn toàn ngoài dữ liệu bên ngoài. Xem ra là thật không thể quá coi thường tiểu bối này. Tiêu phàm tay phải khinh động, năm ngón tay như vòng, ở trong nước vẽ ra một cái chữ màu đỏ hỗn độn đồ án, lộ ra không kém không gian ba động. Tật, một tiếng quát nhẹ, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ hướng trước vạch ra. Kia chữ màu đỏ hỗn độn đồ án xoay chậm chậm, đem thúy lệnh bài màu xanh lục bao vây lại, vốn chỉ là tản ra nhàn nhạt không gian khí tức xanh biếc lệnh bài hào quang tỏa sáng, một cô cường đại không gian chi lực, thấu thể mà ra, cùng trừ màu đỏ hỗn độn đồ án hỗn hợp cùng một chỗ, hướng về phía trước vào tới, hoàn toàn không nhìn một cái kia bộ một cái không gian vòng xoáy. Trực tiếp từ vòng xoáy bên trong xuyên qua, đúng lúc này, đen xì cái phếu miệng hào quang tỏa sáng, cùng trừ màu đỏ hỗn độn đồ án gây nên cộng minh, một cái không gian nho nhỏ vòng xoáy, nổi lên, xoay tròn lấy hướng bên này cuốn tới. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tiêu phàm vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, tất cả mọi người kìm lòng không đặng khẩn trương lên, gắt gao tiếp cận kia xoáy quay tới không gian vòng xoáy. Bá rùa lại nhẹ nhàng huy động tứ chi, lui về phía sau. Nó cũng không muốn tiến vào hắc huyên chi địa, rất nhanh, không gian vòng xoáy liền đến tiêu phàm trước mặt, đường kính ước chừng hơn một trượng, bên trong lộ ra một cỗ cực kỳ cường đại không gian chi lực từng vòng từng vòng không gian ba động không ngừng hướng ngoại khuếch tán lộ ra rất không ổn định tiêu phàm thần sắc chấn định như thường thân thể nhoáng một cái liền tiến vào không gian vòng xoáy thuận thế mà làm không muốn đối kháng trong nháy mắt tiêu phàm thân hình liền tại không gian vòng xoáy bên trong biến mất không còn tâm tích chỉ để lại một câu như vậy cảnh cáo màu trắng thân hình lóe lên âu dương minh nguyệt cũng không chút do so dựa tiến vào vòng xoáy bên trong hỗn nguyên thượng nhân huệ thiên hào mang trưởng quỹ ba người đưa mắt nhìn nhau. Tựa hồ còn đang trần chờ, thiên diệu tiên tử vừa nhấc chân, cũng bước vào không gian vòng xoáy. Nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, tùng đạo hữu huệ thiên hào liếc lỏng đầu đà một chút, thần sắc có chút bất thiện. Lỏng đầu đà cười khổ một tiếng, cũng lách mình tiến vào không gian vòng xoáy. Thực bức nơi đây, chỉ có thể kiên trì khiêng đến ngọn nguồn. Bất quá từ không gian này vòng xoáy tình hình đến xem. Ngược lại là 10 điểm ổn định, hắn thường xuyên ra vào hắc huyên chi địa đối cửa ra vào không gian chi lực có chút quen thuộc xem ra kia họ tiêu người trẻ tuổi tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ chi cao còn tại ngoài dữ lưu của mình huệ thiên hào cái cuối cùng tiến vào không gian vòng xoáy sau một lát bảy người tại một chỗ cũng không coi là bao nhiêu rộng lớn đại điện bên trong hiện thân mà ra thế mà tất cả đều hữu kinh vô hiểm thông qua không gian kia vòng xoáy không có tạo thành bất cứ thương tổn gì tiêu phàm nhẹ nhàng thở phào một cái ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, hết thảy sẽ thuận lợi như vậy. Vận khí cũng không tệ lắm, chỗ này đại điện 10 điểm khô giáo, nước biển đã bị không gian chi lực ngăn trở bên ngoài, đen như mực, tựa như một mảnh vô tận đêm tối. Tại cái này mấy ngàn trượng sâu đáy biển, lấy không gian chi lực ngạnh sinh sinh đem nước biển ngăn trở bên ngoài, đủ thấy cái này hắc huyên chi địa không gian cấm chế cường đại, mọi người đã đều không ngoại lệ cảm thụ đến không gian chi lực cường đại áp chế, thể nội pháp lực chí ít có gần một nửa điều động mất linh đoàn người âm thầm kinh tâm, bất quá trước khi tới nơi này, liền đều biết, hắc huyên chi địa sở dĩ có thể trở thành tu chân giới ngoài vòng pháp luật chi địa, cường đại vô luân không gian cấm chế, chính là nơi đây ỷ trượng lớn nhất. Vô luận là ai, mặc kệ tu vi cao thâm cỡ nào, pháp lực cỡ nào hùng hậu, đến nơi này, trước liền bị suy yếu gần một nửa. Mà cái này, còn vẻn vẹn chỉ là hắc huyên lối vào, vẫn chưa chân chính tiến vào hắc huyên chi địa. Tại đại điện ngay phía trước, có một đạo lóng lánh hào quang màu nhũ bạch đại môn, lớn trên cửa các loại phù văn cổ xưa không ngừng lấp lánh lộ ra thần bí cổ Pháp đến cực điểm mà từ cái kia đạo đại môn bên trên truyền đến không gian chi lực càng là cường đại đến khiến người khó mà mức tưởng tượng dù coi như lấy tiêu phản đối không gian chi đạo nghiên cứu tăng thêm người mang càn khôn đỉnh dạng này không gian trí bảo muốn đi vào trong đó cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản tùng đạo hiếu thanh lệnh bài đều lấy ra đi âu dương minh nguyệt quan sát tỉ mỉ kia nói cánh cửa không gian một trận nhẹ nói nhìn cũng không nhìn lỏng đầu đào một chút Lòng đầu đà lần này ngược lại là rất sảng khoái, không nói hai lời, liền giao ra còn lại hai tấm lệnh bài. Bất kể nói thế nào, đến nơi này cũng coi là tương đối an toàn, chỉ ít sẽ không lại nhận bên ngoài biển cả chiều cùng cường đại động vật biển uy hiếp. Về phần Âu Dương Minh Nguyệt có phải là sẽ giữ lời hứa, không còn cùng hắn làm khó, vậy cũng chỉ có có trời mới biết. Bất quá, nghĩ đến lấy Âu Dương Minh Nguyệt thân phận, không có đặc biệt nguyên do khi không đến nuốt lời. Âu Dương Minh Nguyệt tiếp nhận cái này hai mặt ngọc bài nhìn về phía tiêu phàm, mắt trong mang theo trưng cầu chi ý. Không thể nghi ngờ, Âu Dương Minh Nguyệt là để hắn nghĩ biện pháp, như thế nào dùng ba tấm lệnh bài mang sáu người đi vào. Tiêu phàm lắc đầu, nói, nơi này không gian cấm chế quá mạnh, không có lệnh bài, ai còn không thể nào vào được tiêu phàm mình có mang càn khôn đỉnh, nếu như cưỡng ép thông qua lời nói, có lẽ còn có mấy phân hy vọng, nhưng tiêu phàm cũng không tính làm như vậy. Dạng này bí mật, hay là tùy tiện không muốn tại trước mặt người khác bại lộ tốt vô luận âu dương minh nguyệt hay là huệ thiên hào thậm chí mang trưởng quý cùng hỗn nguyên thượng nhân nhưng đều không là bằng hữu của hắn tốt kia liền ba người chúng ta đi vào âu dương minh nguyệt không do dự lập tức làm ra quyết định nàng mặc dù không có nói là cái kia ba cái nhưng mọi người trong lòng đều nắm chắc âu dương minh nguyệt nói là chính nàng lại thêm hỗn nguyên thượng nhân cùng tiêu phàm chỉ có ba người bọn hắn mới là xem bói cao thủ dưới mắt ai đều không rõ ràng lắm cái này hắc huyên chi địa chân thực tình hình thần toán tử ứng linh trạch là có hay không ẩn thân tại hắc huyên bên trong cũng không được biết nếu cái này hắc huyên chi địa cực kỳ rộng lớn muốn ở bên trong tìm một cái không nguyện ý lộ diện người bói toán thôi diễn chi pháp là hữu hiệu nhất phương pháp đại trưởng lão có phải là lại cẩn thận mấy phân huệ thiên hào nói hai đầu lông mày rất có thần sắc lo lắng mặc dù hắn chưa hề hoài nghi tới âu dương minh nguyệt thần thông nhưng nơi này dù sao cũng là hắc huyên chi địa trong truyền thuyết đã từng có ngộ linh kỳ tu sĩ vẫn lạc trong đó nó hung hiểm vượt qua cái khác bất kỳ địa phương nào vạn nhất Âu Dương Minh Nguyệt ở bên trong xảy ra ngoài ý muốn đừng bảo là bọn hắn lần này tầm bảo hành động lập tức chết hiểu coi như muốn sống rời khỏi nơi đây chỉ sợ đều có nhất định khó khăn tốt nhất sáu người có thể cùng một chỗ hành động tương hỗ ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau Âu Dương Minh Nguyệt lắc đầu lạnh nhạt nói không sao các người thủ ở chỗ này là được cũng có thể hô ứng lẫn nhau cũng không biết cái này hắc huyên chi địa phải chăng còn có cái khác lối ra, nếu như chỉ có như thế một cái ra vào thông đạo, như vậy giữ vững đầu này đường lui, cũng là rất trọng yếu. Hắc huyên chi địa cố nhiên hung hiểm khó lường, nhưng có ba tên hậu kỳ đại tu sĩ liên thủ, bình thường phiền phức, chắc hẳn tuyệt đối ứng phó được. Mắt thấy Âu Dương Minh Nguyệt tâm ý đã quyết, Huệ Thiên Hào cũng không tốt lại nói cái gì, lại nghiêng đầu sang chỗ khác hung tận nhìn chằm chằm lỏng đầu đà một chút, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, người tốt nhất đừng dở trò, bằng không mà nói, cái thứ nhất tha không được chính là ngươi." Lòng đầu đàng nghiêng đầu đi, giả vờ như không nhìn thấy. Trên thực tế, hắn mặc dù là Hắc Uyên tiếp dẫn sứ người, nhưng Hắc Uyên chỉ địa đến cùng là loại nào bộ dáng, hắn cũng biết rất ít. Âu Dương Minh Nguyệt trong tay lục mang lóe lên, một mảnh lệnh bài liền bay đến Hỗn Nguyên thượng nhân trước mặt. Hỗn Nguyên thượng nhân khoát tay, bắt lấy lệnh bài, "Tiêu Phàm, đi thôi." Âu Dương Minh Nguyệt nhìn về phía Tiêu Phàm, ý tứ rất rõ ràng, để Tiêu Phàm cái thứ nhất đi vào. Người này tinh thông không gian chi đạo, để hắn sung phong thích hợp nhất. Tiêu phàm cũng không tranh luận, trái cầm trong tay lệnh bài, thân thể nhoáng một cái, liền hướng na phiến lóng lánh thượng cổ phù văn đại môn phiêu nhiên mà đi. Những ngày thượng cổ phù văn đối với đại đa số người đến nói, khả năng tựa như thiên thư, tiêu phàm lại là nhận biết, cùng viêm linh chi nhận bên trên phù văn, thuộc về cùng một thời đại, cũng chính là vô cực thiên tôn vừa mới đắc đạo thời điểm xem ra chỗ này hắc huyên chi địa lịch sử cực kỳ lâu đời, chỉ ít có thể truy tố đến mấy vạn năm trước. Tại tiêu phàm thân thể tiếp cận cánh cửa không gian thời điểm, lệnh bài bên trên lấp lánh lên một tầng xanh biếc quang mang, một trận gợn nước vặn vẹo khuếch tán ra, nháy mắt đem tiêu phàm thân thể bao khỏa trong đó. Kia phiến cánh cửa không gian liền phảng phất màn nước, không có tạo thành mảy may chướng ngại, tiêu phàm không tốn sức chút nào liền xuyên vào, sau một lát, từ một bên khác hiện thân mà ra. Quả nhiên như là tiêu phàm dự liệu như thế, cái này cánh cửa không gian cũng không đơn giản, cũng không phải là thật mỏng một cánh cửa. Tiêu phàm mới vừa từ cánh cửa không gian khác một bên hiện thân mà ra, chỉ cảm thấy một cỗ không gian thật lớn áp lực đập vào mặt, trong chốc lát toàn thân xương cốt đều tại ken kết rung động, tựa hồ bỗng nhiên tiếp nhận vạn cân chi lực, nếu như không phải tiêu phàm đã sớm chuẩn bị, từ càn khôn đỉnh bên trong dẫn xuất không gian chi lực bảo vệ toàn thân, cơ hồ liền muốn mất mặt trước mọi người. Tình hình này, để tiêu phàm lập tức liền nghĩ đến thương khung dưới núi bên cạnh thế giới dưới lòng đất, Đến phong ấn đại trận trận nhãn thời điểm, không gian áp lực chính là như thế nặng nề. Theo sát phía sau xuất hiện tại cánh cửa không gian bên này Âu Dương Minh Nguyệt cùng Hỗn Nguyên thượng nhân cũng gặp phải đồng dạng tình hình. Âu Dương Minh Nguyệt chỉ là trên mặt đỏ ửng lóe lên, liền là điềm nhiên như không có việc gì, thân thể thẳng tắp, tựa hồ cái này to lớn cự lực đối nàng không hề có tác dụng. Tiêu Phàm trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Xem ra Âu Dương Minh Nguyệt không phải người mang không gian dị bảo chính là tu luyện có một loại nào đó chuyên môn chống cự không gian chi lực đặc thù thần thông. Đương nhiên, cũng có thể là là nàng tu vi quá cao, dựa vào bản thân pháp lực, ngạnh sinh sinh đứng vững nơi này không gian áp lực. Hỗn nguyên thượng nhân toàn thân lóng lánh nhẹ nhẹ hào quang màu nhũ bạch, tựa hồ chính đang cật lực chống cự không gian cấm chế, song nghi sớm đã chăm chú nhau. Đây là nơi quái quỷ gì? Suốt cục, hỗn nguyên thượng nhân oán hận nói, tiêu phàm có thể cảm ứng được, trong cơ thể hắn chân nguyên pháp lực, ít nhất bị áp chế 78 phần nhiều, lúc này mới khó khăn lắm chống đỡ không gian cấm chế áp lực. Cũng khó trách nhất quán hàm dưỡng rất tốt hỗn nguyên thượng nhân nhịn không được miệng ra ác ngôn, thân là một tên thành danh lâu ngày đại tu sĩ, hùng hậu chân nguyên pháp lực đúng là hắn bảo trì cao cao tại thượng lương hảo tâm thái căn cơ sở tại, bây giờ bỗng nhiên ở giữa, bị áp chế 78 phần 10, cảnh giới một chút rơi xuống đến ngay cả nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng không bằng tình trạng, gọi hắn làm sao không phẫn nộ phẫn nộ còn tại kỳ thứ, mấu chốt là trong lòng lật lật lo lắng. Thoạt đầu nghe nói đã từng có ngộ linh kỳ tu sĩ tại Hắc Uyên vẫn lạc, mọi người chỉ là nửa tin nửa ngờ, đa số hay là coi như vô căn cứ nghe đồn đến xem, cũng không coi là thật. Giờ khắc này, lại đột nhiên cảm giác được, kia không chỉ là cái nghe đồn, có thể là thật. Đây là cái không gian độc lập, hẳn là dùng một cái lớn vết nứt không gian luyện chế mà thành. Âu Dương Minh Nguyệt quan sát tỉ mỉ lấy tình hình chung quanh, miệng bên trong nhẹ nhàng đáp. Mặc dù trên đường đi đều là tiêu phàm tại biểu hiện ra không gian của hắn thần thông, nhưng Âu Dương Minh Nguyệt rất rõ ràng, tại không gian chi đạo bên trên cũng có cao thâm tạo nghệ, liếc mắt liền nhìn ra cái này hắc huyên chi địa lai lịch. Dõi mắt chỗ đến, bầu trời một mảnh xám đen, phảng phất mây đen áp đỉnh, khiến người kìm lòng không được địa tâm sinh phiền muộn chi ý, bực bội không thôi. Bên ngoài hơn 10 trượng, đã thấy không rõ lắm, dù coi như tiêu phàm nháy mắt đem thiên nhãn thần thông vận làm đến cực hạn, cũng chỉ có thể nhìn thấy hơn trăm trượng bên ngoài nhất là căm thức là, thần niệm chi lực cũng lớn thụ áp chế, ly thể bất quá hơn 10 trường. Pháp lực áp chế, thần niệm áp chế, thị lực áp chế, ở đây, tựa hồ hãm thân tại một cái cự đại đầm lầy bên trong. Cả người phản ứng đều chậm không chỉ một nhịp, khiến người hô hấp không thông suốt, trong lòng vô cùng bất an. Nguyệt tiên tử, nơi đây hung hiểm thù rất, ta nhìn hay là sớm cho kịp rời đi, lại cái khác nghĩ cách là xong. Hỗn nguyên thượng nhân sau mi nhíu chặt, thấp giọng nói, mặc dù bây giờ cái gì cũng không có phát sinh hỗn nguyên thượng nhân lại ở đây thật sự cảm nhận được vẫn là nguy hiểm kia thiên hương ngọc lộ cố nhiên là tốt nhưng vì đó mất mạng vô luận như thế nào đều là không đáng lại nói đi tới cái địa phương quỷ quái này vẻn vẹn chỉ là nương tựa theo quẻ tượng chỉ dẫn không khỏi quá mức hư vô mờ mịt vì một cái hư vô mờ mịt quẻ tượng chỉ dẫn bốc lên dạng này lớn phong hiểm thực tế rất không cần thiết hắc hắc đã đến nơi này nghĩ muốn đi ra ngoài nào có dễ dàng như vậy Âu Dương Minh Nguyệt chưa trả lời, một cái nói năng ngọt xuất thanh âm. Bỗng nhiên vang lên, một hồi tại đông một hồi tại tây, biết bao phiêu hốt. Tiêu phàm lông mày có chút nhân lại, thanh âm này thực tế 10 điểm chán ghét, giống như phàm tục thế giới những cái kia hoa hoa công tử. Khiến người tự nhiên mà vậy sinh lòng chán ghét, không nói đến tiêu phàm, Âu Dương Minh Nguyệt cùng hỗn nguyên thượng nhân chỉ sợ đã có hơn mấy trăm năm chưa từng nghe tới qua thanh âm như vậy. Ai dám tại trước mặt bọn hắn nói như vậy, hai vị hậu kỳ đại tu sĩ, một tên trung kỳ tiểu huynh đệ, chật chật, thật đúng là khiến người mở rộng tầm mắt a. À, chúng ta hắc huyên hồi lâu chưa từng náo nhiệt như vậy qua. Xem ra các người không phải đến lần theo chính đạo tiến đến. Bằng không mà nói, các người tiếp dẫn xứ người làm sao lại không nói cho các người biết, lệnh bài kia là chỉ cho phép tiến vào không cho phép ra. Hi hi, có ý tứ có ý tứ, nói năng ngọt xuất thanh âm càng thêm phiêu hốt, tựa hồ tại bốn phương tám hướng đồng thời vang lên, mặc dù liếc mắt liền nhìn ra ba người chân thực cảnh giới, lại không có chút nào kính sợ, trêu chọc, trêu tức chỉ ý ngược lại đặc biệt rõ ràng. tại cái này Hắc Huyên chi địa, tựa hồ bên ngoài tu chân giới rất nhiều quy tắc đều bị phá vỡ. nói năng ngọt xuất dạng này tiểu thủ đoạn, nếu như tại Hắc Huyên bên ngoài, đừng bảo là tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trước mặt thi triển, coi như tại bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trước mặt thi triển đều là từ tìm phiền toái. nhưng ở đây tình hình trở nên phi thường đặc biệt. từ cái này nói năng ngọt xuất trong thanh âm hoàn toàn không cách nào phán đoán người này tu vi thật sự cảnh giới. Nếu là là bên ngoài ở giữa, chỉ từ người này lỗ mãng nói chuyện hành động bên trong liền có thể biết người này tu vi sẽ không quá cao, bình thường có thể đặt chân nguyên anh cảnh giới, ai không phải tu chân giới vạn bên trong chọn một thiên tài, kinh lịch thiên tân vạn khổ mới đưa thân nguyên anh tu sĩ hàng ngũ, không nói mỗi một cái đều uy nghiêm nặng nề, trầm ồn khí quyển, tối thiểu cũng sẽ tự trọng thân phận, sẽ không làm dạng này cử động nhàm chán đến, tự hạ mình. Mà ở nơi này, lại không thể như thế suy luận. Bất kể là ai, tại dạng này kiềm chế hoàn cảnh bên trong một đợi chính là mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, tính cách không dậy nổi biến hóa, đó mới là quái sự. Huống chi, trốn ở Hắc Uyên chi địa tị nạn, đa số đều là tu chân giới tội ác tài trời lưu manh, cùng bình thường tu sĩ cấp cao, cũng không có bao nhiêu khả năng so sánh. Cút ra đây, hỗn nguyên thượng nhân giận tím mặt, một tiếng quát lớn, hơi nhấc ngón tay, một đạo hùng hồn hỗn nguyên chân lực phía bên phải bên cạnh một chỗ núi đá về sau mãnh kích mà đi. Cứ việc hỗn nguyên thượng nhân pháp lực bị áp chế 78 phần 10, một kích này vẫn như cũng không thể coi thường, oanh một tiếng, bụi đất bay dương, đá vụn văng khắp nơi, kia núi đá đã bị gọt đi một khối lớn. Núi đá về sau, lại giống tuếch, cái gì cũng không có. a à, hỗn nguyên công, cái kia nói năng ngọt xuất thanh âm chẳng những không có mảy may thu liếm, ngược lại càng thêm vui cười không thôi. Bây giờ thế đạo này, đem Hỗn Nguyên công luyện đến trình độ như vậy, thật đúng là hiếm thấy, chứ không phải đạo hữu là từ nhạc Tây đến. Hỗn Nguyên thượng nhân nổi giận chi dư, cũng thầm giật mình. Vẹn vẹn từ cái này một cái xuất thủ, đối phương thế mà liền gọi ra thân phận của hắn, cái này tầm mắt kiến thức, thực tế không thể coi thường. Mà cho tới bây giờ, hắn lại đối với đối phương hoàn toàn không biết gì, lẫn nhau ở giữa, cái này liền lộ có sai lệch. Đương nhiên, Hỗn Nguyên thượng nhân uy trấn nhạc Tây được tôn là nhạc tây địa khu đệ nhất cao thủ danh khí quá lớn hỗn nguyên công bá đạo vô so cũng là nguyên nhân chỉ bất quá một kích không trúng để hỗn nguyên thượng nhân trên mặt có chút không nhịn được từng có lúc hắn tại trong cự ly ngắn như thế thất thủ qua hắc hắc quá tốt hỗn nguyên thượng nhân đây chính là ngươi xuất thủ trước có lẽ ngươi không biết đi ở đây là không cho phép tranh đấu bất quá nếu là có người chủ động gây chuyện thị phi kia lại coi là chuyện khác đã ngươi xuất thủ trước vậy cũng đừng trách chúng ta tự vệ, hắc hắc, ha ha. Sông Đạo Hiếu, trò đùa cũng mở đủ rồi, hay là hiện thân nói chuyện đi. Tổng như thế núp trong bóng tối nói chuyện, cũng không phải đạo đãi khách một mực trầm mặc không nói, không có chút rung động nào Âu Dương Minh Nguyệt rốt cục mở miệng, ngữ khí bình tĩnh như trước lạnh nhạt, nhìn không ra mảy may tức giận chi ý. a à, các hạ thế mà nhận ra ta đến, cái này thật đúng là ngoài dữ liệu a Kia nói năng ngọt sắt thanh âm lần nữa kinh A lên tiếng, một trận gợn nước ba động, bên trái đằng trước một viên ôm hết thô màu nâu đen đại thụ về sau, bỗng nhiên hiện ra một bóng người, thỉnh thoảng vặn vẹo một chút, lộ ra cực không chân thực, gương mặt cũng có chút mơ hồ không rõ, như là quỷ ảnh, khiến người gặp một lần phía dưới, trong lòng liền có chút bất an. Tiêu phàm thần niệm chi lực tìm tòi, phát hiện người này thế mà cũng có hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới, mặc dù chân nguyên pháp lực đồng dạng nhận nghiêm trọng áp chế, nhưng cảnh giới cũng tuyệt đối không giả. Khó trách đối mặt hai tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Sông Đạo Hữu năm đó ở Long Tuyền Thành làm xuống chuyện lớn như vậy, chấn động toàn bộ Nam Châu Đại Lục, ngay cả bế quan nhiều năm phương thánh nhân phương Đạo Hữu đều kinh động, tự mình xuất quan truy sát ngươi, cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh Âu Dương Minh Nguyệt nhìn thẳng cái kia đạo quỷ ảnh, từ tốn nói. Nguyên lai là ngươi, quỷ ảnh tử sông Thành, hỗn nguyên thượng nhân bừng tỉnh đại ngộ, gắt cao tiếp cận cái kia quỷ ảnh, lạnh lùng nói. Đương nhiên là ta, không phải ngươi cho rằng là ai đâu, hỗn nguyên đạo bạn, cái kia quỷ ảnh cười hắc hắc, không hề lo lắng nói. Nguyên lai like các hạ chính là quỷ ảnh tử sông thành, tiêu phàm lại cảm thấy kinh ngạc. Nếu như là người khác, tiêu phàm thật đúng là không nhất định biết được, dù sao hắn tuổi tác quá nhẹ, đến toa ma giới thời gian cũng không dài, chỉ là 4-50 năm thôi, đối toa ma giới phát sinh đại sự, biết rất ít. Một chút tại người khác xem ra nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, trong mắt hắn, bất quá là vô danh tiểu bối. Nhưng quỷ ảnh tử sông thành tuyệt đối là một ngoại lệ bởi vì quỷ ảnh tử sông thành là trừ cửu đại cửu nhân mấy chục năm trước sông thành tại long tuyền thành ám toán trừ cửu bá phụ phương thánh nhân sư đệ thái thượng tông năm đại tu sĩ một trong vô tình các thủ tọa trưởng lão trừ dễ mặc dù cùng là hậu kỳ đại tu sĩ nhưng trừ dễ tinh thông thái thượng vô tình quyết là thái thượng tông kế phương thánh người về sau cao thủ mạnh nhất ngang tay đối đầu quỷ ảnh tử quả quyết không phải trừ dễ đối thủ nhưng mà âm thầm đánh lén tự có coi là chuyện khác Thái thượng tông hậu kỳ đại tu sĩ tại Long Tuyền thành mộ hại, việc này lúc ấy chấn động toàn bộ Nam Châu đại lục, ngay cả cực kỳ xa xôi địa khu không ít tu sĩ đều nghe nói chuyện này. Ngay cả bế quan nhiều năm Thái thượng tông tông chủ Phương Thánh Nhân cũng tự mình xuất quan, truy sát quỷ ảnh tử, đồng thời ban xuống treo giải trên trời, thậm chí so Hạo Thiên Tông treo thưởng thiên diệu tiên tử cùng Tiêu Phàm mức thưởng còn cao. Chỉ bất quá quỷ ảnh tử cực kỳ giàu hoạt, mà lại ở trong tối tính trữ dễ trước đó sớm đã chuẩn bị tốt đào tẩu lộ tuyến, dù là Thái Thượng Tông bày ra thiên la địa võng như trước vẫn là để người này chạy mất. Từ đó về sau, quỷ ảnh tử tại tu chân giới mai danh ẩn tích, hơn 10 năm đi qua, lại cũng không có người nghe tới hắn tin tức, càng chưa từng thấy qua tung tích của hắn. Lúc ấy liền có người phỏng đoán, người này khả năng tránh tiến vào hắc huyên chi địa. Phạm phải dạng này trọng tội, Nam Châu đại lục dù lớn, trừ mấy chỗ nổi tiếng ngoài vòng pháp luật chi địa, cũng đã không có sông thành dung thân chỗ. Cũng chính vì vậy, phương thánh nhân mới đưa trừ cửu thu làm nghĩa tử, tự mình dạy bảo, đồng thời đem hắn lập làm thái thượng tông tông chủ người thừa kế. Tiêu phàm tại thái thượng tông thời điểm, trừ cửu đã từng đem việc này tiền căn hậu quả đều nói cho hắn, oán hận không thôi, cắn răng nghiến lợi phát thệ, một ngày kia, chỉ cần bắt đến cái này quỷ ảnh tử sông thành, nhất định phải đem hắn rút gân lột ra, rút hồn luyện phách, đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh thế thoát thân không được. Rốt cuộc không nghĩ tới, mới vừa tiến vào hắc huyên chi địa, cái thứ nhất đụng phải, lại chính là cái này trừ cửu nghiến răng thống hận quỷ ảnh tử, coi là thật cũng là xảo phải vô cùng. Không sai, chính là ta quỷ ảnh tử trên dưới quét tiêu phàm một chút, lập tức hừ một tiếng, thần sắc rất là khinh thường. Nhiều năm trước, hắn liền đặt chân hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới, thậm chí còn giết qua một vị khác đại danh đỉnh đỉnh hậu kỳ đại tu sĩ, như thế nào lại đem tiêu phàm dạng này người trẻ tuổi để vào mắt. Hắn thấy, mặc kệ là tại hắc huyên chi địa hay là tại bên ngoài, tiêu phàm đều là cái chính cống thái điểu. Quỷ ảnh tử ứng phó tiêu phàm một câu, ánh mắt lập tức liền rơi vào Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt, trên dưới giò xét, ánh mắt lộ ra càng ngày càng dày đặc vẻ kinh ngạc. Vị đạo hữu này, không phải là trong truyền thuyết hạo thiên tông đại trưởng lão, Âu Dương Minh Nguyệt tiên tử. Quỷ ảnh tử hỏi do, tựa hồ hơi có chút không nắm chắc được. Âu Dương Minh Nguyệt cười cười, từ tốn nói, song đạo hữu cuối cùng nhận ra thiếp thân nàng dựa vào thanh âm liền có thể đoán được quỷ ảnh tử thân phận, Song Thành lại nhìn nàng lâu như vậy mới miễn cưỡng đưa nàng nhận ra, tranh lệch của song phương hay là rất không nhỏ. Quỷ ảnh tử trên mặt lộ ra cực độ thần sắc kinh ngạc, có chút khó có thể tin nói, bên ngoài đến cùng phát sinh cái đại sự gì, chẳng lẽ Hạo Thiên Tông toàn diệt sao? Thế mà ngay cả Âu Dương Đại trưởng lão đều muốn đến Hắc Uyên tị nạn. Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng hiện lên một vòng mỉa mai ý cười, lãnh đạm nói, song đạo hiếu, ngươi ở đây giả thần giả quỷ, nói nhăng nói cuội, là tại cùng đồng bạn của ngươi chạy tới sao? quỷ ảnh tử không khỏi nhếch lên ngón tay cái, tán thưởng nói, không hổ là danh chấn thiên hạ Âu Dương Đại trưởng Lão, quả thật là liệu sự như thần một lời chưa tất, hắc phụ bên trong lại lần lượt xông ra ba đạo nhân ảnh, đi đầu một người, thân cao hơn một trường, dáng người khôi ngô, đông 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 xài bước đi đến, mỗi đi một bước, đều chấn động đến mặt đất không ngừng rung động, người này trên đầu sừng dài, trần trụi bên ngoài trên cánh tay, từng tầng từng tầng vảy màu đen, tản ra đen nhánh quang trạch. Chính là một tên nửa người, thật nhiều năm chưa có tới tân đinh, quỷ ảnh tử, lần này tới là ai? Cái này toàn thân bao trùm đen nhánh lân phiến nửa người, xài bước mà trước, lớn tiếng quát hỏi. Hắc hắc, lão ngư quái, lúc này thật đúng là vận khí, người nằm mộng cũng nghĩ không ra. Đến là ai, quỷ ảnh tử cười hắc hắc, nghe được, hắn ngữ điệu cực kỳ hưng phấn, tựa hồ đụng vào cái gì đại vận. Hỗn nguyên thượng nhân thần sắc trở nên cực kỳ âm trầm. Từ những người này đối đáp cùng ngữ khí đến xem, là thật không có đem ba người bọn họ để vào mắt, không chút nào giống như là giả mạo. Tựa hồ bọn hắn là chuyên đến đưa bảo. Tiêu Phàm không rên một tiếng, hai mắt khép hờ, đáy mắt lục mang lấp lánh, tựa hồ trong đầu ngay tại cao tốc vận chuyển đang suy tư cái gì vấn đề trọng đại. Người nào a, à, lại nhảy. Lão ngư quái đĩnh đạc nói, chừng mắt một đôi to lớn mắt cá, hướng Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt quét qua. A, à, dài rất khá nhìn a. À. Âu Dương Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp hơi hơi trầm xuống một cái nàng có thể nhịn thụ quỷ ảnh tử âm dương quái khí, lại rất khó tiếp nhận lão ngư quái dạng này thô lỗ ra hỏa, mà lại ra hỏa này bất quá là nguyên anh trung kỳ cảnh giới ở trước mặt nàng lại không có chút nào kính ý, tùy tiện ngang ngược vô lễ đến cực điểm, bất quá tại cái này hắc uyên chi địa không gian cấm chế đối chân nguyên pháp lực áp chế lợi hại như thế, trời sinh thân thể cường hoành nửa người vốn là chiếm không nhỏ ưu thế, người này mặc dù so quỷ ảnh tử còn thấp một giai. Nhìn thần tình kia, lại là cùng quỷ ảnh tử bình khởi bình tọa, không có nửa phân lễ nhượng khiêm tốn chi ý. Lão ngư quái, nói chuyện cẩn thận chút, vị này chính là Hạo Thiên Tông đại trưởng lão Âu Dương Minh Nguyệt tiên tử. Theo sát lão ngư quái sau lưng một tên văn sĩ si áo trắng. Vội vàng nhắc nhở, cái này văn sĩ si áo trắng tay cầm quạt xếp, bạch y tung bay, quả nhiên là ngọc thụ lăng như gió, chỉ có một điểm không thể xem mặt. Kia một mặt cái hố, thật là khiến người không dám nhìn thẳng. Lại thêm hắn phong nhã liền càng để cho người lên cả người nổi ra gà. Nhưng tại tu chân giới, tuyệt đối không ai dám tại trò cười hắn gương mặt này. Từ trên người hắn lộ ra linh áp đến xem, thình lình cũng là một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Vừa mới đi vào hắc huyên chi địa, liền đụng phải hai vị đại tu sĩ cùng hai tên trung kỳ tu sĩ, trong đó còn có một tên thân thể cường hoành nửa người. Xem ra cái này hắc huyên bên trong là thật tàng long ngỏa hổ, còn không biết có bao nhiêu cường thủ giấu mà không lộ, thậm chí liền trốn ở bọn hắn không phát hiện được địa phương quan sát. Cứ việc nơi này đối thần niệm chi lực áp chế đến kịch liệt, nhưng chỉ bằng vào trực giác cũng có thể cảm ứng được. Ai không phải thân kinh bách chiến, tây môn ngạo, hỗn nguyên thượng nhân ánh mắt, dừng lại tại văn si áo trắng trên mặt, đối kia mặt mũi tràn đầy cái hố tựa hồ tình hữu độc chung, thấy nháy mắt cũng không nháy mắt. Cái này một mặt hạt gai, thực tế là áo trắng cuồng ma tây môn ngạo tiêu chí. Tu chân giới nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không tính quá ít, thích mặc áo trắng cũng rất nhiều, nhưng thích mặc áo trắng, còn một mặt hạt gai, hết lần này tới lần khác lại muốn phong lưu phóng khoáng, kia cũng chỉ còn lại có tây môn ngạo. Ở đây mấy vị này, bao quát tiêu phàm ở bên trong, ai đều không phải thiện nam tín nữ, trên tay đều có không ít người mệnh. Nhưng mà bọn hắn tất cả đều chung vào một chỗ, giết người khả năng cũng không có tây môn ngạo nhiều như vậy. Phàm là cùng tây môn ngạo đã từng quen biết người, đều đối với người này không rét mà run. Đây là trời sinh sát nhân cuồng ma chính là kẻ hèn này, Tây Môn Ngạo gặp qua thượng nhân. Áo trắng cuồng ma cười ha ha một tiếng, xoát khép lại quạt xếp, hai tay ôm quyền, không người hạ bái, cấp bậc lễ nghĩa 10 điểm chu đáo. Không dám nhận, hỗn nguyên thượng nhân cũng khách khí một câu, trong lòng cảnh giác, cũng đã đề cao đến 12 phân. Quả thật không có một cái đèn đã cạn dầu a à. bên này còn tại Hàn Huyên khách khí, lão ngư quái đã rất không kiên nhẫn, kêu lên, Tây Môn Huynh, lại nhảy bên trong rông dài lời nói cũng không cần nói, chúng ta hay là tranh thủ thời gian nói chuyện chính sự đi, lại chậm một chút, cũng không biết có bao nhiêu gia hỏa sẽ chạy tới, đến lúc đó dù coi như có đồ tốt, cũng không khỏi được chiêm mỏng. Đối Tây Môn Ngạo cuối cùng vẫn còn tương đối khách khí, gọi một tiếng Tây Môn Huynh. Tây Môn Ngạo cười ha ha một tiếng, nói, ngư lão đệ luôn luôn như vậy gấp gáp, Âu Dương Tiên Tử cùng hỗn nguyên đạo huynh thế nhưng là đại danh nhân, làm sao cũng được khách khí vài câu không phải. Lại nói, muốn bàn điều kiện, hay là Giang Huynh xuất mã tương đối phù hợp, mọi người đều biết, ta Tây Môn Ngạo Quang biết giết người, khác thật sẽ không. Các ngươi nếu là không thể đồng ý, ta lại ra mặt không muộn, ha ha. Vừa nói vừa cười, 10 điểm huy sái tự nhiên, chỉ có cực độ tự tin người mới có thể như vậy cực độ tiêu sái. Âu Dương Minh Nguyệt không có chút rung động nào, từ tốn nói, có điều kiện gì, không ngại nói ra nghe một chút. Nếu như mọi người có thể đàm phải khép, cũng có thể theo như nhu cầu quỷ ảnh tử cười hi hi nói, Âu Dương Đại trưởng Lão nói đến lại đối cũng không có, chỉ có theo như nhu cầu, mới có chỗ để đàm phán, nếu không liền không có ý nghĩa. Kỳ thật yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, liền là muốn ít đồ muốn cái gì. Âu Dương Minh Nguyệt bất động thanh sắc hỏi, cái này nhưng liền có thêm, Âu Dương Đại trưởng Lão chắc hẳn cũng nhìn thấy, chúng ta địa phương quỷ quái này. Thực tế là hoang vô cực kỳ, muốn cái gì không có gì. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta lúc trước tùy thân mang theo chút đồ vật kia, sớm đã dùng phải tinh quang, bây giờ là cái gì đều thiếu. Linh Dược, linh quả, đan dược, pháp bảo, vật liệu, phù lục, linh thạch cùng 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 các loại, cái gì đều thiếu, cái gì đều muốn. Quỳ ảnh tử nắm chặt lấy ngón tay, đồng dạng đồng dạng số, ngữ điệu cùng thần thái đều rất khoa trương. Cho nên các người ba vị có cái gì, chúng ta liền muốn cái gì. Phàm là các người có, chúng ta đều muốn. Quỳ ảnh tử rất khẳng định nói. Hỗn nguyên thượng nhân một gương mặt hoàn toàn chìm xuống dưới, trong mắt lửa giận văng khắp nơi. Mặc dù là tại Hắc Huyên chi địa chân nguyên pháp lực thủ áp chế đặc biệt lợi hại, 10 thành bên trong còn không phát huy ra 2-3 thành đến, nhưng không gian cấm chế này. Đối với người nào đều là giống nhau, quỷ ảnh tử bọn người ở tại nơi này đợi thời gian dài, có lẽ muốn thích ứng một chút. Hẳn là còn muốn ra một chút lẩn tránh không gian cấm chế biện pháp, nhưng đây cũng không phải là bọn hắn lớn lối như thế lý do. Âu Dương Minh Nguyệt lại vẫn không có sinh khí, chỉ là nhàn nhạt hỏi, nếu như các người đạt được muốn, vậy chúng ta có thể được cái gì đâu. Còn sống, Quỷ ảnh tử chắc chắn nói, tựa hồ hết thảy đều là thiên kinh địa nghĩa, chỉ cần ba vị chịu giao ra trên thân hết thảy, chúng ta quay đầu bước đi, tuyệt sẽ không tìm ba vị phiền phức đại trưởng lão nhất định phải minh bạch, có đôi khi có thể sống sót chính là chuyện hạnh phúc nhất. Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, đại trưởng lão, thượng nhân, tại hạ có cái không tình chi xin. Lúc này, Tiêu Phàm mở miệng, ánh mắt trở nên 10 điểm kiên định, như có lẽ đã ở trong lòng có tính toán trước ừm âu dương minh nguyệt khẽ gật đầu một cái ánh mắt của mọi người đều rơi xuống tiêu phàm trên thân không biết hắn có lời gì muốn nói mời đại trưởng lão cùng thượng nhân vì ta lược trận ta muốn giết người này tiêu phàm nhẹ nói ngữ khí lại là chém đinh chặt sắt ánh mắt sáng ngời một mực tiếp cận cách đó không xa quỷ ảnh tử sông thành ngươi nói cái gì quỷ ảnh tử giống là hoàn toàn nghe không hiểu lăng lăng nhìn xem tiêu phàm hỏi ngược một câu tây môn ngạo lão ngư quái cùng một tên khác nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng giật mình nhìn qua tiêu phàm, vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt, nghe hắn nói mê sảng. Đây là 100% mê sảng, bọn hắn cơ hồ có thể khẳng định, giờ khắc này, tiêu phàm đầu óc đã kinh biến đến mức rất không bình thường. Ta nói, ta muốn giết ngươi, tiêu phàm nhẹ nói, ngữ điệu có chút lạnh, quỷ ảnh tử bỗng nhiên bộc phát ra một trận cười the thế, thanh âm lạc lạc, bất nam bất nữ, nghe vào người trong lỗ tai, đặc biệt khiếp người. Lão ngư quái cũng ồn ào cười to, tiếng cười rung động ầm ầm, ngay cả tây môn ngạo đều tại nhẹ nhàng lắc đầu, không ngừng lấy quạt xếp gõ lấy lòng bàn tay của mình, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt, trở nên có chút thương hại cùng đồng tình. Ngược lại quên thỉnh giáo, vị tiểu huynh đệ này họ gì đại danh, cùng giang mỗ gì thù dịu oán. Một hồi lâu về sau, quỷ ảnh tử cười the thế âm thanh mới dần dần bình ổn lại, vừa nghiêng đầu, gắt gao tiếp cận tiêu phàm, lạnh lùng hỏi. Ta họ tiêu, tiêu phàm, tiêu mỗ cùng người xác thực không cửu không oán, nhưng thái thượng tông thiếu tông chủ trừ cửu, là ta bằng hữu tốt nhất. Năm đó bị ngươi ám toán vị kia trừ dễ trừ tiền bối, chính là trừ Cửu Bá phụ, cũng là hắn vỡ lòng ân sư. Trừ Cửu huynh vẫn luôn đang tìm ngươi, không nghĩ tới các hạ trốn ở cái này Hắc huyên chi địa làm rùa đen rút đầu. Đã ở đây đụng phải, vậy coi như đuổi kịp, Tiêu Phàm bình tĩnh nói, từng chữ đều nói đến rất rõ ràng. Các hạ chỉ có thể tự nhận không may, tất cả mọi người tiếp cận Tiêu Phàm, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại quỷ ảnh tử càng là ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ nghe đến trên đời buồn cười nhất trò cười, làm sao đều không dừng được. Trên đời lại có cuồng vọng như vậy ra hỏa, quả thực khó có thể tưởng tượng, vụt tiêu phàm cổ tay khẽ đảo, màu đỏ sậm viêm linh chi nhận nổi lên, nghiêng nghiêng chỉ xuống đất. Tiêu phàm dáng người cao thẳng tắp, hơi có vẻ thon gầy, viêm linh chi nhận thật dài quá hẹp, phối hợp cùng một chỗ, ẩn ẩn lộ ra một cố kỳ lạ sát cơ. Hai đạo ánh mắt như là tia chấp thẳng đảo qua đi. Tiểu tử, ta biết ngươi tu luyện qua luyện thể thuật cũng biết ngươi là những cái kia cầu thí